chính đạo tông môn người, tự cho là ta bất thắng chính. Bất quá ta phải nói cho ngươi, ở đây, những này đều cái dám dùng không đỉnh. Ở đây, ngươi chính là bị chém giết mệnh, quỷ ảnh từ tiếng cười to im bặt mà dừng, bỗng nhiên tiếp cận tiêu phàm, cười lạnh nói. Ngươi ra tay đi Âu Dương Minh Nguyệt nhẹ nói, ngữ khí bình tĩnh như trước. Được tiêu phàm hơi một gật đầu, trong tay viêm linh chi nhận bỗng nhiên từ ám hồng biến thành màu đỏ tươi, trong khoảnh khắc liệt diễm bốc hơi mà lên, ngay cả xung quanh một mảnh màu xám hỗn độn bầu trời, cũng bị chiếu lên giống như ban ngày. Phan xì áo trắng cùng lão ngư quái bọn người hơi cảm giác kinh, nghĩ không ra người này đối tinh viêm chi lực trưởng khống, như vậy tinh thuần. Tiêu phàm lông mày lại nhau, cái này hắc huyên chi địa đối chân khí pháp lực áp chế, quả nhiên nằm ngoài dự đoán của hắn bên ngoài, mặc dù hắn người mang càn khôn đỉnh, cũng tinh thông không gian thần thông, nhưng tinh viêm chi lực nhưng thủy chung không cách nào phát huy đến cực hạn, thậm chí nhiều nhất chỉ có thể phát huy ra 6-7 thành tiêu chuẩn. Mà hắn muốn mặt đúng, lại là một tên nhiều năm trước liền đặt chân hậu kỳ cảnh giới đại cao thủ, đồng thời đã từng diệt sát qua một vị khác đại danh đỉnh đỉnh đại tu sĩ. Tiểu tử, người đến, ra ra để ngươi mở mang kiến thức một chút, cái này hắc huyên chi địa không giống bình thường quỷ ảnh tử lại là không thèm quan tâm, cười lạnh. Siêu tiêu phàm động, thân pháp nhanh như thiểm điện, trong nháy mắt liền vượt qua hơn 10 trượng, giờ cao viêm linh chi nhận, hướng quỷ ảnh tử nhằm thẳng vào đầu chém xuống dưới. Suy một tiếng, viêm linh chạm chính giữa quỷ ảnh tử trên đỉnh đầu, đem hắn từ đầu đến chân, hết thảy hai mảnh. Không phải huyễn thuật, điểm này, tiêu phàm có thể rất rõ ràng cảm giác được. Viêm linh chảm thật dài liệt diễm đao mang thật sự là từ quỷ ảnh tử trên thân vỗ xuống, đem quỷ ảnh tử chém thành hai mảnh. Sau đó, quỷ ảnh tử liền biến thành hai đoàn hắc vụ. Hướng hai bên một phân, huyễn hóa ra hai cái hoàn chỉnh thân thể, không ngừng vặn vẹo lên, tựa hồ không phải nhục thân, mà là từ hai đoàn xương mù tạo thành. Thật là cao minh quỷ đạo công pháp, tiêu phàm ở trong lòng thầm khen một tiếng quỷ vật chi thuộc hắn thấy nhiều thế giới ngầm thiên minh tử cũng là tương đương với nguyên anh hậu kỳ quỷ tu nhưng những cái kia quỷ vật cho tiêu phàm cảm giác đều cùng trước mắt cái này quỷ ảnh tử sông thành hoàn toàn khác biệt hắn có thể cảm ứng được tại bị cắt thành hai mảnh trước đó sông thành là có máu có thịt cùng thiên minh tử như thế hoàn toàn vô hình vô thể quỷ tu có căn bản khác nhau đây là máu nói cùng quỷ đạo công pháp hỗn hợp đúng lúc này Tiêu Phàm trong lỗ tai truyền đến Âu Dương Minh Nguyệt truyền âm thanh âm. Tiêu Phàm không khỏi bừng tỉnh đại ngộ, khó trách quỷ ảnh này từ một hồi nhìn qua là có máu có thịt sinh linh, một hồi lại là hai đoàn xương mù tạo thành quỷ thân. Bất quá người này vậy mà đem hai loại hoàn toàn khác biệt tà đạo ma công hỗn cùng một chỗ, còn luyện đến nguyên anh hậu kỳ dạng này cao thâm cảnh giới, quả nhiên cũng là bất thế gia kỳ tài. Nếu không phải như thế, hắn lại há có thể ám toán được Thái Thượng Tông đại tu sĩ? Viêm Linh chi nhận tinh viêm chi lực Vốn là hết thảy quỷ đạo công pháp khắc tinh, dưới mắt lại tựa hồ như mất đi tác dụng. Hai đoàn xương mù tạo thành thân thể bỗng nhiên hướng ở giữa một góc, quỷ ảnh tử sông thành lần nữa hiện thân mà ra, gắt gao nhìn chằm chằm một chút tiêu phàm trong tay Viêm Linh chi nhận. Hắc hắc cười lạnh nói, không tệ lắm, cái này binh khí địa vị rất lớn. Không phải là thời kỳ thượng cổ tinh viêm thần binh, không hổ là thành danh đã lâu hậu kỳ đại tu sĩ, một chút liền nhận ra Viêm Linh chi nhận không giống bình thường. Ta nói tiểu tử ngươi kiêu ngạo như vậy, hóa ra là dựa vào có như vậy một kiện binh khí. Bất quá, ỉ vào dạng này một cây đao, liền muốn giết ta, cũng không tránh khỏi quá ngây thơ. Hắc hắc, quỷ ảnh tử cười hắc hắc, thần sắc càng thêm khinh thường. Chỉ là lời này bao nhiêu là giảng cho tiêu phàm nghe, có bao nhiêu là giảng cho một bên quan chiến Âu Dương Minh Nguyệt cùng hỗn nguyên thượng nhân nghe, vậy liền nhân giả kiến nhân trí giả kiến trí. Mặc kệ là quỷ ảnh tử hay là văn sĩ si áo trắng, thậm chí kia lão ngư quái cùng hai tên hắc nguyên chi địa trung kỳ tu sĩ, ai cũng không có chân chính đem tiêu phàm để vào mắt. Một cái vừa mới đạp tiến vào hắc huyên ngoại lai trung kỳ tu sĩ, thật sự chính là cái thái điểu. Bọn hắn chân chính phải nghiêm túc đối phó, chỉ có Âu Dương Minh Nguyệt cùng hỗn nguyên thượng nhân. Suy quỷ ảnh tử tiếng cười chưa tất, tiêu phàm lại là một đao cắt ngang, không chút khách khí, đem quỷ ảnh tử chặn ngang chặt thành hai đoạn, cùng vừa rồi giống nhau như đúc, hai đoạn thân thể đảo mắt liền biến thành hai đoàn sương mù, lập tức lại huyễn hóa ra hai tấm giống nhau như đúc khuôn mặt tới này người đã đem máu đạo công pháp cùng quỷ đạo công pháp tu luyện tới có thể tự do chuyển đổi cảnh giới. Nhưng lần này, tiêu phàm công kích vẫn chưa dừng ở đây. Tiếng sét đánh bên trong, vô số ngân sắc hồ quang điện từ tiêu phàm năm ngón tay trái ở giữa bắn ra, hướng trong đó một đoạn quỷ thân đánh mạnh mà đi, đối khác một đoạn quỷ thân, lại là hờ hứng. Rất rõ ràng, tiêu phàm biết cảnh giới của mình không bằng đối thủ, mà lại vừa mới đi tiến vào hắc uyên, đối kháng không gian cấm chế thủ đoạn cũng khẳng định không bằng quỷ ảnh tử bọn người già dặn lúc này đương nhiên phải tập trung toàn lực, trước trọng thương một đoạn quỷ thân lại nói, muốn đem quỷ ảnh tử biến thành quỷ thân đồng thời diệt sát, khẩu vị không khỏi quá lớn. Tham thì thâm, lần này hiển nhiên vượt quá quỷ ảnh tử ngoài ý liệu. Tiêu phàm vừa mới hiện thân, hắn liền phát giác được tiêu phàm chủ tu công pháp là thổ thuộc tính thần thông, kết quả vừa ra tay, lại là tinh viêm chi lực. Cái này cũng không có gì, tu sĩ cấp cao tinh thông hai chủng loại tính thần thông, không coi là bao nhiêu ly kỳ, ai ngờ trong nháy mắt, tiêu phàm lại cho hắn đến cái thiên lôi oanh đỉnh. Họ tiêu này tiểu bối, sợ học vậy mà so hắn còn tạp. Vội vàng không kịp chuẩn bị, một nửa quỷ thân bị lôi điện oanh vừa vặn. Một trận phẫn nộ thét lên, bỗng nhiên vang lên, ảm câm xé rách, đặc biệt khiếp người. Tiêu phàm không chút khách khí, năm ngón tay trái một dương, vòng thứ hai lôi điện liền muốn oanh ra, quỷ ảnh tử mặt khác một nửa linh thân, chợt ở trên mặt đất một quyển, hóa thành một mảnh nồng đậm huyết vụ, hướng tiêu phàm bao phủ mà đến tốc độ cực nhanh, mùi máu tanh làm người ta ngửi thấy mà phát ói. Tiêu phàm không kịp thả ra vòng thứ hai lôi điện công kích, dừng bước, thân thể cấp tốc lui về phía sau. Thần niệm chi lực khó khăn lắm quét qua, hắn liền từ mảnh này trong huyết vụ cảm ứng được cực độ nguy hiểm. Đây mới là quỷ ảnh tử chân chính sát chiêu, năm đó có thể diệt sát trừ dễ, mặc dù nói là ngầm thi đánh lén, nhưng cũng đủ để chứng minh quỷ ảnh tử sở tu thần thông cường hoành. Thái thượng tông hậu kỳ đại tu sĩ, tuyệt không phải dễ dàng như vậy bị diệt sát một đôi một, chữ dễ cũng không có thể từ quỷ ảnh từ thủ hạ đào thoát, tuyệt không phải không nguyên nhân. Nhưng mà tiêu phàm tốc độ dù nhanh, huyết phụ cuốn tới tốc độ càng nhanh, cơ hồ là trước mắt là tới, trong chốc lát liền muốn đem tiêu phàm bao khỏa trong đó. Oanh một tiếng vang thật lớn, như ý lôi quang tháp lượn vòng mà ra, một đạo thô to hồ quang điện, mãnh kích mà hạ. Trong huyết phụ truyền ra hừ lạnh một tiếng, bỗng nhiên chuyển trở về. Tại hơn 10 trượng bên ngoài cùng một nửa khác quỷ thân hợp hai là một, lần nữa hóa thành quỷ ảnh tử bộ dáng, chỉ bất quá trên thân lại mang theo nhẹ nhẹ khét lẹt khí tức, sợ ý một chút, thế mà tại tiêu phàm thần thông sấm xét dưới ăn thiệt thòi nhỏ. Sông đạo hiếu, nghiêm túc chút, cũng không nên thuyền lật trong mương một bên quan chiến văn si áo trắng tây môn ngạo nhịn không được mở miệng nói ra. Sắc mặt trở nên 10 điểm nghiêm nghị, hắn rốt cục nhìn ra, trước mắt vị này trẻ tuổi trung kỳ tu sĩ, tựa hồ không có bọn hắn trong tưởng tượng yếu như vậy, nếu là quỷ ảnh tử không chăm chú đối đãi thật có khả năng xuất hiện ngoài ý muốn cảm ơn, Tây môn đạo hữu hay là quản tốt người mình sự tình đi. Giang mỗ sự tình, không cần đến đạo hữu nhọc lòng. Quỷ ảnh tử hư lạnh một tiếng, nổi giận đùng đùng nói. Nhìn ra được, bọn hắn những người này, kỳ thật tương hỗ ở giữa cũng rất không hợp nhau, chỉ là vì từ người mới tới trên thân vớt chỗ tốt. Mới lâm thời hợp tác, Tây môn ngạo cười hắc hắc, nhẹ nhàng giao lên quạt xếp, trong mắt bắn ra sói ánh mắt. Xem ra việc nơi này về sau, áo trắng cuồng ma không ngại hảo hảo lãnh giáo một chút quỷ ảnh tử hai lần thần thông. Tiểu bối, ngươi sẽ hối hận, quỷ ảnh tử đầu lập tức uốn éo, gắt cao tiếp cận tiêu phàm, ngữ khí băng lãnh. Vị này hậu kỳ đại tu sĩ, thật sự nổi giận. Ta lúc đầu chỉ muốn tiện tay giết ngươi, ngươi dám ám toán lão phu. Ta muốn để ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Ngươi cái này thân huyết nhục, ta muốn từng chút từng chút tinh tế nhấm nháp, ta cam đoan với ngươi, tại ta hút khô ngươi giọt cuối cùng tinh huyết trước đó, ngươi nhất định là còn sống. Mỗi một lần thống khổ, ta cũng phải làm cho người thanh thanh sở sở cảm thụ đến. Quỷ ảnh tử thanh âm càng thêm âm trầm, ngươi nói nhảm nhiều quá." Tiêu Phàm lãnh đạm nói, thân thể nhoáng một cái, bỗng nhiên tại nguyên chỗ mất đi bóng dáng. Sau một khắc, Tiêu Phàm thân thể cao lớn ngay tại quỷ ảnh tử bên người nổi lên, trong tay hỏa diễm đao liệt diễm bốc hơi, lóa mắt sinh huy, mang theo đầy trời hỏa vũ, hướng quỷ ảnh tử chút xuống, đao thế liên miên bất tuyệt. A à, cái này tựa như là phàm tục thế giới võ thuật, một bên quan chiến lão ngư quái có chút ngạc nhiên kêu lên, ngữ khí nửa tin nửa ngờ. Bởi vì vô tình, hắn đối phàm tục thế giới võ thuật có hiểu biết, chỉ là có chút không thể tin được, tại dạng này tu sĩ cấp cao trong lúc giao thủ, thế mà lại có người sử dụng phàm tục võ thuật. Quả thực chính là nói đùa, nhưng mà lão ngư quái thật đúng là đoán đúng, đây chính là thế giới phàm tục võ thuật. Như ý bát quái đao pháp, tại thế giới phàm tục thời điểm, đây là tiêu phàm sở trường nhất tuyệt kỹ. Bây giờ thi triển ra, càng là dày đặc vô so, trong lúc nhất thời, đứng ngoài quan sát mọi người chỉ thấy đầy trời liệt diễm lưu quang, hoàn toàn đem quỷ ảnh tử bao phủ nó dưới, rốt cuộc nhìn không thấy. Tiểu bối, chưa có càn rỡ, mạn thiên hỏa vũ phía dưới, quỷ ảnh tử gào thét như sấm. Một tiếng thanh thúy binh khí tiếng va chạm bỗng nhiên vang lên, ngay sau đó lại là tiếng thứ hai, tiếng thứ ba. Nháy mắt binh khí giao kích thanh âm liền ngay cả thành một cái trường âm, liên miên bất tuyệt, dư âm điếc tai. Văn si áo trắng ánh mắt lóe lên một vòng kinh ngạc. Không nghĩ tới quỷ ảnh này tử chẳng những tinh thông quỷ đạo cùng máu nói đại thần thông, tại chém giết gần người phương diện, tạo nghệ cũng là như thế chi cao, vậy mà cùng tiêu phàm lấy nhanh đánh nhanh, mảy may cũng không rơi vào thế hạ phong. Họ tiêu này tiểu bối rõ ràng là dựa vào lấy tinh viêm thần binh cùng chém giết gần người cường hãn, mới dám chủ động hướng quỷ ảnh tử khiêu chiến, đồng thời khẩu suất cuồng ngôn. Hiện tại xem ra, lại là mất được rồi. Người ta so hắn còn muốn tinh thông chém giết gần người. Mình cho mình đào một cái hố, mình nhảy đi xuống. Trận này kịch liệt chém giết gần người, vẫn chưa tiếp tục thời gian quá dài, bất quá một thời gian uống cạn chung trà, liền thấy rốt cuộc. Phụt một tiếng vang thật lớn, không mang kinh thiên, Tiêu Phàm Viêm Linh chi nhận rời tay bay ra, tựa như một đầu toàn thân dục hỏa hỏa long, hướng giữa không trung kích xạ mà lên. Tiêu Phàm binh khí lại bị người đánh bay, cái này tại Tiêu Phàm mà nói, tuyệt đối là lần đầu. Trước nay chưa từng có. Vô luận là tại phàm tục thế giới hay là tại tu chân giới, cùng người chém giết gần người, Tiêu Phàm chưa hề thất thủ qua. Nhưng lần này, rốt cục phá lệ, mọi thứ đều có ngoài ý muốn, dù coi như là Tiêu Phàm cũng không thể may mắn thoát khỏi. Viêm Linh chi nhận rời tay, Mạn Thiên Hỏa Vũ vừa thu lại, tình hình trong sân lập tức trở nên rõ ràng vô so, Quỷ Ảnh Tử Sông thành tay cầm một thanh dài hơn thước, đen nhánh tỏa sáng chủy thủ trong chớp nhoáng đã lần đến gần đến tiêu phàm thiết cận ở giữa, một đao hướng tiêu phàm ngực sườn bộ hoành cắt qua. Đây là cực kỳ xảo trá hung ác chém giết gần người chi thuật. Vẹn vẹn từ một đao này xuất thủ cường độ cùng góc độ liền có thể nhìn ra được, quỷ ảnh tử sông thành cũng là không tầm thường chém giết gần người cao thủ, khó trách lúc trước có thể ám toán chữ dễ kiếm tay, lấy hắn tu luyện quỷ đạo cùng máu đạo công pháp chi quỷ dị, lại thêm mạnh mẽ như vậy xuất quỷ nhập thần chém giết gần người thuật, cao thủ mạnh hơn nữa, cũng không khỏi trúng kế của hắn. Huống chi, đây là đang hắc huyên chi địa, hắn ở đây tránh nhiều năm, đối với nơi này hết thảy cũng sớm đã thích ứng, đã thành thói quen thành tự nhiên. Huống chi, cảnh giới của hắn ở xa tiêu phàm phía trên. Tất cả đây hết thảy chung vào một chỗ, chỉ nói rõ một sự kiện tiêu phàm rất nguy hiểm. Đối mặt quỷ ảnh tử dạng này xảo trá tay quái một đao, bất kể là ai, đều đã không kịp làm ra cái gì lẩn tránh động tác, ngay cả thoảng qua uốn éo một cái thân thể, đều làm không được. Phụt chủy thủ cắt tại tiêu phàm sườn trái ở giữa, ngoài dự liệu chính là, vậy mà phát xuất binh lưỡi đao giao kích như kim loại thanh âm. Tiêu phàm cùng lúc, bỗng nhiên kim thanh sắc quang mang bắn ra bốn phía, mọc ra một tầng óng ánh vảy màu xanh, trên đó lại lóng lánh ánh sáng vàng kim lộng lẫy. Quỷ ảnh tử trùy thủ, chính là cắt tại cái này kim thanh sắc vảy rồng phía trên. Ngay sau đó, tiêu phàm toàn thân đều hiện lên ra loại này kim thanh sắc vảy rồng, một kiện hoàn chỉnh vảy rồng giáp, đảo mắt đem hắn bao khỏa trong đó, quỷ ảnh tử trùy thủ cố nhiên sắc bén, trong lúc cấp thiết, lại cũng khó có thể đem cái này trộn lẫn có trưởng thành kim giao vương bản mệnh vẩy dòng cực phẩm giáp trụ. Bất quá cũng chỉ thế thôi, Hắc huyên chi địa đối thần niệm chi lực áp chế mạnh như thế, muốn ở chỗ này bố trí vẩy rồng kiếm trận, cơ vốn thuộc về người si nói mộng. Cũng may trừ vẩy rồng kiếm trận, tiêu phàm còn có không ít cái khác đòn sát thủ. Quỷ ảnh tử mấy có lẽ đã cùng hắn thiếp lại với nhau, lẫn nhau ở giữa, chỉ có một chút khe hở. Tiêu phàm không chút do dự, lưng eo dùng sức, cả thân thể hướng bên này vung đi qua, thiết quyền nắm chặt một quyền hướng quỷ ảnh từ đầu đánh tới khoảng cách gần như thế quỷ ảnh từ lợi hại hơn nữa cũng tuyệt đối không tránh thoát tiêu phàm đã đem vô cực long tượng công tu luyện tới đệ nhị trọng cảnh giới cực cao dựa theo long tượng tổ sư tử viết vốn ghi chép bình thường muốn đặt chân nguyên anh hậu kỳ cảnh giới về sau chân nguyên cùng lực lượng của thân thể mới đủ lấy trèo chống đệ nhị trọng vô cực long tượng công bá đạo tiêu phàm xem như cái trường hợp đặc biệt tại long tượng nặng tay oanh kích phía dưới dù coi như là lấy nhục thân cường hoành chứ danh biển yêu thu thú đều tuyệt đối chống cự không ngừng một quyền chính giữa quỷ ảnh tử đầu phốc một tiếng vang nhỏ cũng không như trong tưởng tượng óc vỡ toang cũng không có thường gặp máu tươi văng khắp nơi thiết quyền lâm thể nháy mắt cái kia có máu có thịt quỷ ảnh tử bỗng nhiên không gặp biến thành một đoàn nồng đậm hắc vụ um tùm quỷ khí bên trong lộ ra từng đợt làm người ta ngửi thấy mà phát ói mùi máu tươi quỷ ảnh tử trong phút chốc lại hoàn thành một lần chuyển đổi Tiêu Phàm chỉ cảm thấy trên nắm tay trầm xuống, phảng phất đánh tiến vào một đại đoàn hiếm mềm huyết tương bên trong, trên mu bàn tay trắng nõn nà, thật là khó chịu. Đồng thời, loại này trơn nhẵn cảm giác, ngay tại theo da của hắn, tòng long lân giáp phía dưới chui vào, phi tốc hướng lồng ngực của hắn đẩy tiến vào, rất nhanh liền trải rộng tại trên da rẻ của hắn, như bóng với hình. Hắc hắc, tiểu bối, dù là người tinh gian như quỷ, cũng giống vậy lấy lão phu đạo nhi. Một trận đắc ý cuồng tiếu, bỗng nhiên vang lên, cái này tiếng cuồng tiếu, vậy mà đến từ tiêu phàm thân thể. Nguyên địa đã không gặp quỷ cái bóng sông thành thân ảnh, ngay tại vừa rồi, hắn đã thành công hóa thân, dính bám vào tiêu phàm trên thân. Bá Tây môn ngạo mở ra quạt xếp, nhẹ nhàng đong đưa, mỉm cười nói, đại trưởng lão, người vị này tiểu bằng hữu quá bất cần, chẳng lẽ hắn không biết, sông đạo hữu quỷ đạo công pháp, sở trường nhất tuyệt kỹ, chính là vô khổng bất nhập A. À? Xem ra bằng hữu của ngươi, muốn trở thành sông đạo hữu thức ăn ngon. chậc chật, còn trẻ như vậy, liền có nguyên anh trung kỳ tu vi, cũng coi là hiếm thấy thiên tài, bắt đầu ăn nhất định rất thú vị. Nếu là giết, vậy thì càng thú vị. Tây môn ngạo vừa nói liền lắc đầu liên tục lắc não, tựa hồ rất là đáng tiếc. Áo trắng của ma Tây môn ngạo không thích ăn người, chỉ thích giết người. Âu Dương Minh Nguyệt mắt cũng không nhìn thẳng hắn một chút, sắc mặt bình tĩnh như trước, thân thể không nhúc nhích tí nào, ép căn bản không hề muốn xuất thủ giúp đỡ ý tứ, càng thêm không có cần hồi đáp ý của hắn hướng, tựa hồ trước mắt đây hết thảy, đều cùng nàng không hề có một chút quan hệ. Tiểu bối, nói đi, muốn ta làm sao ăn ngươi? Từ nơi nào bắt đầu ăn lên, hắc hắc, hắc hắc hắc, đắc ý tiếng cuồng thiếu, còn tại tiếp tục, tiêu phàm khóe miệng hiện lên một tia nụ cười nhàn nhạt, nhạt, mang theo nói không nên lời mỉa mai chi ý, ống tay áo lắc một cái, kim sắc như ý lôi quang tháp bắn ra, ở giữa không chung một cái xoay quanh, hóa thành lớn gần trượng nhỏ, phích lịch một tiếng, một chương ngân sắc lôi võng từ đáy tháp chút xuống đem bản thân hắn bao phủ tại lôi trong lưới. Hắc hắc, tiểu bối, còn muốn thần thông sấm sét. Hiện tại ta đã phụ trên người ngươi, người trước được đánh chết chính ngươi. Ha ha ha, quỷ ảnh từ tựa hồ cảm ứng được lôi điện khí tức, cuồng vừa cười vừa nói. Tiêu phàm từ tốn nói, cái này lưới điện, là để phòng vạn nhất. Sợ ngươi chạy mất, cái gì, ha ha, quỷ ảnh tử càng là cuồng tiếu không thôi, a à, đây là vật gì, bỗng nhiên ở giữa, tiếng cuồng tiếu im bặt mà dừng, vang lên quỷ ảnh tử kinh ngạc thanh âm. Không tốt, là biến hóa tới quá đột ngột, đám người thậm chí đều không nghe rõ ràng hắn đến cùng nói thứ gì, tiếng kêu thảm thiết liền bỗng nhiên vang lên, cực kỳ bén nhọn, nghe vào hoảng sợ đến cực điểm, Phảng Phất đột nhiên nhìn thấy cái gì làm hắn sợ nhất đồ vật. Tây Môn ngạo nhẹ lay động quạt xếp đậu ở chỗ đó, cùng bên người lão ngư quái liếc nhau một cái, thần tình trên mặt hoàn toàn không hiểu thấu, không rõ ràng cho lắm. Đây là có chuyện gì, coi là thật để người không hiểu rõ đứng tại lưới điện ở giữa tiêu phàm, dáng người thẳng tắp thẳng tắp, sắc mặt chấn định như hằng. Giống như sớm đã ngờ tới sẽ phát sinh đây hết thảy. Quỷ ảnh tử chỉ cần vừa kề sát gần hắn, liền khẳng định muốn dùng quỷ đạo đại pháp tới đối phó hắn. Mà cái này, chính là tiêu phàm hy vọng nhất. Hắc Uyên chi địa không gian áp lực quá lớn, oán linh không nguyện ý rời đi linh thú điểm, vậy cũng chỉ có thể cùng quỷ ảnh tử mình đưa hàng tới cửa. Hắn biết, quỷ ảnh tử khẳng định sẽ nhịn không được. Đối sông Thành mà nói, vô luận là hắn tràn đầy tinh huyết hay là viễn siêu cùng giai lực lượng thần thức, đều là thập toàn đại bổ linh đan diệu dược, quỷ ảnh từ tuyệt đối sẽ không bỏ qua cái này cơ hội tốt, dạng này dụ hoặc thực tại không có người nào có thể ngăn cản được. Hết thảy như hắn sở liệu, bất quá quỷ ảnh tử sông thành dù sao cũng là thành danh đã lâu hậu kỳ đại tu sĩ, mà lại hắn tu luyện không là hoàn toàn quỷ đạo công pháp, bây giờ sắp chết đến nơi. Đương nhiên phải làm sao cùng vùng vẫy dẫy chết, suy một tiếng vang nhỏ, tựa như xé vài thanh âm, một đạo hắc vụ xông phá tiêu phàm hộ thể linh quang, liền hướng lưới điện khe hở chỗ bay đi, cái này đoàn hắc vụ chính giữa. Có một chương phai mờ mơ hồ mặt người, chính là quỷ ảnh tử bộ dáng. Tây môn đạo hiếu, cứu mạng, tức hồn hền mà thất kinh, lúc này, cái gì thận trọng, cái gì mặt mũi, tự nhiên đều là hết thảy gặp quỷ đi. Mạng sống quan trọng, Tây môn ngạo lại cũng không nghĩ ra sẽ là kết quả như vậy, dù hắn kiến thức rộng rãi, cũng không khỏi phải thoảng qua sững sờ ngơ ngác một chút do dự xuất thủ hay không tương trợ. Chính là này nháy mắt trần chờ để quỳ ảnh tử mất đi sau cùng một chút hy vọng sống. Tiêu phàm hừ lạnh một tiếng, đưa tay bắt ra ngoài. Một con sữa bàn tay lớn màu trắng nổi lên, lôi quang trận trận, một tay lấy kia phai mở mặt người nắm ở trong tay. Tha mạng, Quỳ ảnh tử hét dầm lên, tiêu đạo hữu tha mạng, tại hạ biết sai, mời tiêu đạo hữu tha ta một mạng. Kia phai mờ mặt người, tại lôi sáng lóng lánh bên trong, khi tức trở nên càng thêm suy yếu không chịu nổi, chỉ cần tiêu phàm hơi hơi sử dụng thủ đoạn, quỷ ảnh từ cuối cùng này một sợi phân hồn, lập tức chính là hôi phi yên diệt hạ tràng, vĩnh thế không được siêu sinh. Tha cho ngươi một mạng, tiêu phàm khóe miệng hiện lên một tia nụ cười thản nhiên, có chút ý vị thâm trường. Đúng đúng, mời tiêu đạo hiếu hạ thủ lưu tình, tha ta một mạng. Mặc kệ đạo hiếu có dặn dò gì, ta đều đáp ứng, tuyệt không hai lời. Mắt thấy tiêu phàm không có lập tức hạ thủ để cho mình hồn phi phách tán, quỷ ảnh tử lập tức nhìn thấy một chút hy vọng, liên tục không ngừng kêu lên, ngữ khí lại là ai oán lại là kính cẩn. Thật sao, nói như vậy, ta còn thực sự có một việc, nghĩ muốn hỏi một chút sông đạo hiếu. Tiêu phàm dù bận vẫn ung dung nói, tiêu đạo hiếu nhưng mời dưới hỏi, chỉ cần là tại hạ biết đến, nhất định biết gì nói nấy. Tiêu phàm lời còn chưa dứt, quỷ ảnh tử lại luôn miệng kêu lên. Tiêu phàm nhẹ nhàng gật đầu, lạnh nhạt nói, rất tốt. Chỉ cần các hạ thật nguyện ý biết gì nói nấy, Ngược lại cũng không phải là không thể thả ngươi một con đường sống đúng đúng, nhiều tạ tiêu đạo hiếu, đa tạ. Tiêu phàm nhẹ nhàng khoát tay áo, không chậm không nhanh mà hỏi thăm, đừng vội nói lời cảm tạ, có phải là cho ngươi cái này đường sống, còn muốn nhìn kỹ hãng nói. Sông đạo hiếu, chúng ta đang tìm một người, thần toán tử ứng linh trạch đáp bạn, không biết ngươi gặp qua không có. Hắn ở nơi đó, thần toán tử ứng linh trạch, các ngươi đang tìm hắn, tiêu phàm không lên tiếng, chỉ là hai mắt sáng ngời, nhìn chăm chú lên hắn sông đạo hiếu, ngươi cũng đừng quên, quy củ của nơi này. Tên kia nửa người lão ngư quái không chịu được lớn tiếng nói. Tiêu phàm ánh mắt trong chấp nhoáng quét tới, lạnh như băng. Lão ngư quái lập tức kìm lòng không đặng rụt cổ một cái, nhìn về phía tiêu phàm ánh mắt bên trong, trở nên lại là kinh ngạc lại là e ngại, sớm đã không có lúc trước chẳng thèm ngó tới thần sắc. Nhiều năm qua, quỷ ảnh tử sông thành tại Hắc Uyên chi địa thế nhưng là đại danh đỉnh đỉnh, dù coi như tại cái này hung thần ác sát hoành hành chỗ, cũng từ không người dám tại trêu chọc hắn. Ai biết hiện tại, lại biến thành một sợi tàn hồn, bị tiêu phàm chộp trong tay, sinh tử chỉ ở người trẻ tuổi kia một ý niệm. Tại tu chân giới, nắm đấm lớn người vĩnh viễn có nhất nặng quyền lên tiếng. Một chút chấn trụ lão ngư quái, tiêu phàm ánh mắt lại trở lại quỷ ảnh tử trên mặt, song nghi có chút nhau. a à, à, tiêu đạo hữu muốn tìm thần toán tử, cái này, cái này. Tại hạ ngược lại cũng đã được nghe nói một chút truyền ngôn, là thật là giả, nhưng cũng không dám cam đoan, mắt thấy tiêu phàm thần sắc bất thiện, quỷ ảnh tử kinh hãi, liên tục không ngừng kêu lên. Nghe nói, thần toán tử ở tại Tây Bắc không ngủ núi. Quỷ ảnh tử nơm nớp lo sợ nói, kiệt lực nghĩ muốn lấy lòng tiêu phàm, đem những gì mình biết có quan hệ thần toán tử toàn bộ tin tức, mặc kệ thật giả, một mạch đều nói ra. Tiêu đạo hiếu, người cũng biết, tại Hắc Uyên, lẫn nhau ở giữa rất trẻ mang lẫn nhau tìm hiểu tin tức gì, vật này là rất lớn kiêng kỵ. Để tỏ lòng mình quả thật đã biết gì nói nấy, Quỷ ảnh tử lại vội vã nói. Tiêu Phàm chỉ là nhàn nhạt, nhạt nhìn chăm chú lên hắn, không nói một lời. Quỷ ảnh tử vừa kinh vừa sợ, không thể không vắt hết óc, lục soát cùng thần toán tử tương quan hết thảy tin tức, chỉ muốn nhớ lại một chút liền tranh thủ thời gian ra bên ngoài ngược lại, nửa điểm cũng không dám trì hoãn. Dù là như thế, một thời gian uống cạn chung trà quá khứ, mặc kệ quỷ ảnh tử cố gắng như thế nào nghiền ép mình kia tàn khuyết không đầy đủ ký ức, cũng đã rốt cuộc nói không nên lời mới đổ vật. Tiêu Phàm khẽ vuốt cằm, sữa bàn tay lớn màu trắng bên trên ngân sắc lôi điện lóe lên, quỷ ảnh từ hét lên một tiếng, hôn mê bất tỉnh, như vậy âm thanh hoàn toàn không có. Tiêu phàm tay lật một phen, đen nhánh tụ hồn bát nổi lên, đem quỷ ảnh tử một sợi tàn hồn thu vào. Vừa mới còn ngang ngược không ai bị nổi quỷ ảnh tử, cứ như vậy biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Lão ngư quái cùng một tên khác nguyên anh trung kỳ tu sĩ kìm lòng không đặng hướng lui về phía sau mấy bước, vô ý thức cùng tiêu phàm kéo ra càng xa khoảng cách. Nguyên lai tưởng rằng bốn người liên thủ đối phó những này kẻ ngoại lai không cần tốn nhiều sức, ai ngờ trong nháy mắt, Minh Phương này người mạnh nhất liền bị đối phương người yếu nhất thu thập sạch sẽ. Cái này ảo thuật trở nên. Phan Si áo trắng Tây môn ngạo mặc dù dáng chống đỡ lấy không có lui ra phía sau, nhưng nhìn về phía Tiêu phàm ánh mắt lại tràn ngập cảnh giác cùng đề phòng chi ý, làm tốt tùy thời một trận chiến chuẩn bị. Thậm chí ngay cả Hỗn Nguyên thượng nhân đều có chút chưa tỉnh hồn lại, bị kết quả này triệt để chấn trụ chỉ có Âu Dương Minh Nguyệt khóe miệng cực nhanh hiện lên một vòng nụ cười thản nhiên, không chậm không nhanh nói, ba vị đạo hữu nhưng nghe rõ ràng, chúng ta chỉ là đến tìm người. Cũng không có ý khác, ba vị nếu như không có ý kiến gì lời nói, có thể hay không nhường một chút, chớ cản đường. Lão ngư quái cùng một tên khác trung kỳ tu sĩ, không nói hai lời, xoay người rời đi, dưới chân độn quang cùng một chỗ. Trong nháy mắt liền đi không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Trên giang hồ hốn, muốn sống lâu một chút, Trọng yếu nhất có đôi khi cũng không phải là vận khí, mà là muốn có ánh mắt, có tự mình hiểu lấy. Tây Môn ngạo sắc mặt tái xanh, lạnh lùng nói, ba vị đạo hữu cũng không cần quá đắc ý, cái này Hắc Uyên chi địa quy củ. Nhưng không có các người tưởng tượng như thế rộng rãi cứ như vậy tiến đến, cứ như vậy tại Hắc Uyên chi địa giết người, còn muốn lại nghênh ngang đi ra ngoài, không khỏi cũng quá coi thường Hắc Uyên lãnh chúa. Cái này cũng không nhọc đến Tây Môn đạo hữu nhọc lòng, trong lòng chúng ta nắm chắc Âu Dương Minh Nguyệt lãnh đạm nói, Tây môn ngạo cười lạnh một tiếng, lắc một cái ống tay áo, dựng lên độn quang, bay vụt mà đi. Trước mắt một chút trở nên trống rỗng, hỗn nguyên thượng nhân bỗng nhiên mở miệng hỏi, tiêu đạo hiếu. Người còn nuôi cái gì chuyên khắc quỷ đạo công pháp linh thú A? Hoặc là, các người vô cực môn công pháp, trời sinh chính là những này quỷ tu khắc tinh. Rất rõ ràng, tiêu phàm có can đảm chủ động hướng quỷ ảnh tử khiêu chiến, đồng thời đại hoạch toàn thắng, khẳng định là có hoàn toàn chắc chắn mới dám làm như vậy tại đối phó quỷ ảnh tử trước đó tiêu phàm trước một bước tế ra như ý lôi quang tháp nó một là vì phòng bị quỷ ảnh tử đao tẩu hai lại là muốn che đậy oán linh khí tức trời sinh quỷ linh đối rất nhiều tu sĩ đều có lớn lao lực hấp dẫn tiêu phàm cười cười nói vô cực môn cùng tà ma ngoại đạo nguyên bản liền xung khắc như nước với lửa hỗn nguyên thượng nhân khẽ vuốt cầm, không có tiếp tục hỏi tiếp nhưng trải qua trận này tiêu phàm tại hỗn nguyên thượng nhân trong suy nghĩ phân lượng lại từ khác biệt ba người hướng phía tây bắc hướng bay trốn đi, hắc uyên chi địa rất tiểu, hắc uyên chi địa lại rất lớn, nói nhỏ là cùng ngoại giới vô biên vô hạn Nam Châu đại lục tương đối mà nói, song phương hoàn toàn không có bất kỳ cái gì khả năng so sánh, hắc uyên chi địa thậm chí còn không bằng một tòa thành trì lớn. Nhưng mà, làm vì một không gian riêng biệt, dù coi như là Âu Dương Minh Nguyệt, trước đó cũng không từng chứng kiến khổng lồ như vậy không gian độc lập, có thể xương rộng lớn. Ba người cưới độn quang, chậm chậm phi độn, bay càng xa, càng là chật chật tán thưởng. Các loại đại đại không gian nho nhỏ khe hở, diễn ra vô số kể, thậm chí có rất nhiều vết nứt không gian so hắc huyên chi địa còn phải lớn hơn nhiều. Nhưng kia cũng là tự nhiên hình thành, đem một cái như thế không gian thật lớn khe hở luyện chế thành một chỗ vững chắc không gian độc lập, trải qua mấy chục ngàn năm mà không đổ sụp, đây tuyệt đối là cực kỳ hiếm thấy đại thủ bút. Cũng không biết ban đầu là ai có ý nghĩ như vậy, lại đem cái này vết nứt không gian luyện chế hoàn thành. Bất quá có thể khẳng định là, Lúc trước luyện chế cái này không gian độc lập cao nhân tiền bối, nó bản ý tuyệt không phải muốn đem nơi này biến thành một cái ngoài vòng pháp luật chi địa. Cứ việc tại Hắc Uyên chi địa pháp lực lớn thụ áp chế, tốc độ bay cực chậm, bọn hắn tìm tới không ngủ núi, cũng chỉ là hoa hơn một canh giờ. Một đường này đi tới, lại không có động đến bất luận là một tu sĩ nào ra chặn đường bọn hắn, có lẽ vừa rồi tiêu phàm thu thập quỷ ảnh tử sự tình, đã huyên náo thiên hạ đều biết. Người nơi này một cái so một cái tinh, đối mặt như vậy như bức hống hống ba cái kẻ ngoại lai, ai còn dám nhảy ra tìm phiền toái. Thậm chí bọn hắn cũng chưa từng cảm ứng được tu sĩ khác khí thức, cũng không biết cái này hắc huyên chi địa đến cùng ẩn giấu đi bao nhiêu đào phạm. Cùng hắc huyên chi địa địa phương khác đồng dạng, không ngủ sơn giã là màu xám, bầu trời xám đen, dãy núi xám đen, trên dãy núi một mảnh trụi lùi, trên cơ bản không nhìn thấy cái gì cao lớn thực vật chỉ có một ít cực kỳ thấp bé bụi cây cỏ tranh, toàn bộ không gian địa mạch linh khí phi thường yếu kém nơi này thực tế không phải cái thích hợp tu luyện nơi tốt. Nếu như không phải tại bên ngoài thực tế không tiếp tục chờ được nữa, ai nguyện ý chạy đến địa phương quỷ quái này đến thụ phần này tội. Tìm kiếm thần toán tử, ba người cũng không có hoa phí quá nhiều thời gian cùng tinh lực, Âu Dương Minh Nguyệt chỉ là tại miệng sơn cốc thoảng qua dừng lại một lát, dưới chân độn quang cùng một chỗ, liền là hướng phía tây bắc hướng bay đi. Lại lại phi hành mấy trăm bên trong về sau, một cái động phủ xuất hiện tại ba người trước mặt. Ba người kìm lòng không được liếc nhau một cái. Ngay tại vừa rồi nhìn thấy động phủ nháy mắt, ba người đều một cách tự nhiên lên một quẻ, quẻ tượng rõ ràng vô cùng biểu hiện, nơi này chính là mục đích của bọn họ. Chốc lát, Âu Dương Minh Nguyệt chậm rãi hạ xuống độn quang, hỗn nguyên thượng nhân cùng tiêu phàm theo sát phía sau, đối mặt với động phủ cho cửa lớn màu đen. Đáp bạn, có cố nhân tới thăm Âu Dương Minh Nguyệt chậm chậm nói, ngữ khí bình tĩnh lạnh nhạt, thật giống như mặt đối mặt cùng người nói chuyện phiếm nói chuyện, không có bất kỳ cái gì đặc biệt. Nói xong câu này bình thản vô vị lời nói, âu dương minh nguyệt liền ngậm miệng lại không nói thêm lời một chữ cũng tuyệt không tái diễn lần thứ hai hỗn nguyên thượng nhân cùng tiêu phàm càng là trầm mặc không nói một lời ba vị này nguyên bản ai đều không phải nói nhiều người cả ngọn núi đều yên tĩnh nơi này chẳng những không có cao lớn cây cối cũng không thấy cái gì phi cầm tẩu thú loại hình vật sống tại một cái địa mạch linh khí rất không nồng đậm không gian độc lập những này đều đã rất xa xỉ liền xem như phổ thông hoa cỏ cây cối phi cầm tẩu thú, cũng giống vậy muốn tiêu hao địa mạch linh khí, chỉ là ít mà thôi. Quá lãng phí, thời gian từng giây từng phút trôi qua, trong động phủ một điểm động tĩnh đều không có. Nhưng tiêu phàm lại rõ ràng có thể cảm ứng được, có một cỗ thần niệm chi lực ở trên người hắn đảo qua, trên dưới dò xét một hồi lâu. Cỗ này thần niệm chi lực chủ nhân, mảy may đều không có muốn lén lút né tránh chi ý, chính là như thế gọn gàng dứt khoát. Lại qua thật lâu, mới nghe được một tiếng sâu kín thở dài truyền ra, ầm vang âm thanh bên trong, động phủ màu xám đen cửa đá, rốt cuộc từ từ mở ra. Nói thực ra, đây là tiêu phàm đặt chân tu chân giới đến nay, chỗ thấy qua nhất keo kiệt đơn sơ một cái động phủ cửa đá. Không phải nói cái này cửa đá chạm trổ không tinh xảo, đồ án không cảm động, mà là cái này căn bản chính là một cái phổ thông phải không thể lại phổ thông cửa đá, ngay cả đơn giản nhất che đậy pháp trận đều không có khắc họa trên đó. Dạng này một cái phổ thông cửa đá, đừng bảo là người tu chân, coi như thế giới phàm tục một tên hơi thể lực mạnh mẽ chút võ sĩ, liền có thể một chùy đem đánh xuyên. Cùng thần toán tử ứng linh trạch đại danh đỉnh đỉnh, thực tế không hợp. Liền xem như một tên luyện khí kỳ đệ tử cấp thấp, động phủ cửa đá cũng không sẽ như thế đơn sơ. Tại Tiêu Phàm nghĩ đến, dù cho là tại Hắc Nguyên chi địa dạng này ác liệt hoàn cảnh bên trong, thần toán tử ứng linh trạch như vậy đại nhân vật, ở động phủ cũng nên là tráng lệ. Ba vị đạo hiếu mình vào đi, tại hạ tính tình lười biếng, liền không giảng cứu cái gì cấp bậc lễ nghĩa, chớ trách theo cái này ầm ầm cửa đá xoay tròn thanh âm, trong động phủ lại vang lên một cái cực kỳ thanh âm già nua, già dặn để người nghe xong, liền lập tức sinh ra một loại cảm giác người này dần dần già đi, đại nạn đem giới. Mặc dù nói, thần toán tử ứng linh trạch 400 năm trước cũng đã là thành danh đại tu sĩ, tùy tiện tính toán, hắn năm nay không có 900 tuổi cũng nên hơn 800 tuổi cũng đã sắp tiếp cận nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ trên lý luận thọ nguyên hạn mức cao nhất, trên thực tế, đa số đại tu sĩ không sống tới thiên tuế, 8-900 tuổi đã là bọn hắn sinh mệnh cực hạn. Dạng này một cái 8-900 tuổi lão nhân, xác thực đã gần đất xa trời. Nhưng tiêu phàm trong đầu vẫn cảm thấy là lạ, dù sao bên cạnh hắn liền đứng hai vị hậu kỳ đại tu sĩ, Âu Dương Minh Nguyệt so thần toán tử càng thêm lớn tuổi, hỗn nguyên thượng nhân niên kỳ cũng tuyệt đối không nhỏ hơn thần toán tử. Nhưng hai vị này, chỉ một người so hoa kiều, một cái khác cũng phong lưu phóng khoáng, nhìn qua giống như bốn người khen người, lại nơi nào có nửa điểm lộng khọm thái độ. Xem ra vị này đại danh đỉnh đỉnh thần toán tử ứng linh trạch đáp bạn, khả năng cùng Tiêu Phàm trong tưởng tượng thật không giống. Âu Dương Minh Nguyệt chậm rãi tiến lên, chậm rãi đi tiến vào động phủ. Hỗn Nguyên thượng nhân cùng Tiêu Phàm tự nhiên là theo sát ở phía sau, bất quá hai người đều không hẹn mà cùng đem cảnh giác đề cao tới cực điểm. Cần biết thần toán tử ứng linh trạch thanh danh thực tế quá mức vang dội, nghe đồn rằng người này cũng tuyệt không phải đèn đá cạn dầu vạn nhất hắn có âm mưu quỷ cái gì cũng không phải tốt như vậy ứng phó chỉ có Âu Dương Minh Nguyệt bình tĩnh dị thường ngay cả nửa điểm đề phòng chi ý đều không có cứ như vậy tùy tiện đi tiến vào một mảnh đen nhánh động phủ thực lực tuyệt đối nổi bật ra tuyệt đối tự tin loại này tự tin không phải tin được thần toán tử tin tưởng hắn sẽ không đột nhiên gây khó khăn mà là tin được năng lực của mình mặc kệ ngươi ra cái gì yêu thiêu thân ta đều không thèm để ý chút nào tùy thời đều có thể ứng phó được đến không hổ danh xưng đại tu sĩ thứ nhất, lực lượng 10 phần. Cái này động phủ ngoài dữ liệu không tính quá nhỏ, ba người duy trì nhất định khoảng thời gian, tiến vào cửa hang về sau, chuyển hai cái ngoặt, trước mắt mới bỗng nhiên sáng lên, một cổ phái nhiên linh khí đập vào mặt. Đây là, hỗn nguyên thượng nhân trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc, nhìn tiêu phàm một chút. Tiêu phàm thần sắc cũng mang theo mấy phân không hiểu, tựa hồ động phủ này bên trong linh khí, cùng bọn hắn ngày bình thường cảm nhận được địa mạch linh khí có chút không giống, Quá tinh khiết mà lại cũng quá tập trung. Bình thường dưới mặt đất linh mạch lại nhỏ, bao trùm phạm vi cũng chỉ ít có một hai ngọn núi, liền xem như trong truyền thuyết tinh thuần nhất linh nhãn, cũng không có khả năng đem địa mạch linh khí tập trung ở dạng này một mảnh nhỏ phạm vi bên trong. Tại ngoài động phủ một bên, thậm chí đi vào động miệt, bọn hắn đều không có cảm ứng được linh khí, phảng phất đi tiến vào đất chết, kết quả lại ở đây cảm nhận được cơ hồ cùng địa mạch linh nhãn tương đương tinh thuần linh khí, loại tình hình này có phần không tầm thường mà lại một đường đi tới, từ toàn bộ Hắc Nguyên chi địa tình huống đến xem, dạng này độc lập tàn phá không gian, trải qua mấy chục ngàn năm thời gian, khả năng không lớn còn có tinh thuần như thế địa mạch linh nhãn tồn tại. Ra hiện tại bọn hắn trước mắt là một cái nho nhỏ vườn hoa. Thật rất nhỏ, cũng liền năm 60 mét vuông, tòa này nho nhỏ vườn hoa, cùng ngoại giới một mảnh màu xám đen chết hết bộ dáng khác biệt quá nhiều, trăm hoa đua nở, sinh cơ bừng bừng, khiến người kìm lòng không được ý chí lớn sướng, liên tiếp hít sâu tốt mấy hơi thở, nồng đậm hương hoa sông vào mũi hương úc. Tại cái này tiểu hoa viên bốn phía, bố trí một cái cực kỳ tinh xảo cỡ nhỏ pháp trận. Tiêu phàm dạng này trận pháp tông sư một chút liền có thể nhìn ra được, pháp trận này mục đích chính yếu nhất, chính là che đậy khí tức, trở ngại nơi này linh khí nồng nặc tiết ra ngoài, đem cái này nho nhỏ vườn hoa vòng thành một phương tiểu thiên địa. Trong hoa viên trung tâm, một tên hắc áo tu sĩ ngồi xếp bằng. Sâu tóc như tuyết, trên mặt khe rãnh tung hoành, nếp nhăn đè ép nếp nhăn, không biết sống bao lớn tuổi tác, một bộ tuổi già sức yếu, gần đất xa trời suy bước bộ dáng. Âu Dương Minh Nguyệt cũng là tóc trắng như tuyết, nhưng cái này mái đầu bạc trắng, lại làm cho nàng lộ ra dị dạng kiều diễm, hoàn toàn cùng cao tuổi kéo không lên nửa điểm liên quan. Tóc trắng hồng nhan, diễm tuyệt thiên hạ, trong hoa viên tâm vị này hắc áo tu sĩ, lại là thật sự lão, để người xem xét phía dưới, liền lập tức sinh ra đồng tình chi tâm. Nhìn thấy như vậy già nua suy bước bộ dáng, ngay cả Âu Dương Minh Nguyệt trên mặt đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Vị này, cùng nàng trong ấn tượng thần toán tử ứng linh trạch, thực tế cách biệt quá xa, xa tới Âu Dương Minh Nguyệt đều có chút không dám xác định, đây có phải hay không là nàng muốn tìm người kia. Không có ý tứ, hù đến ngươi, Nguyệt tiên tử, hắc áo tu sĩ vẫn như cũng ngồi xếp bằng, cũng không có nửa điểm muốn đứng dậy đón lấy ý tứ, liền nói một câu nói như vậy. Cũng là thở hồng hộc, cùng giữa trần thế những cái kia sắp quy thiên trăm tuổi lão nhân. Giống như đúc, chỉ bất quá trong giọng nói của hắn, bao nhiêu còn mang theo một điểm mỉa mai chế nhạo chi ý. Âu Dương Minh Nguyệt sau nghi có chút nhân lại, nhẹ dơ lên gót sen, chậm rãi đi tiến vào che đậy pháp trong trận. Tiễn nước xong đồng tại hắc áo tu sĩ trên thân quét qua, chậm rãi nói, làm sao lại biến thành cái dạng này. Người năm nay, vẫn chưa tới 800 tuổi. 800 tuổi, tại giữa trần thế, đây là một cái hoàn toàn không cách nào tưởng tượng số lược, dù coi như là tại tu chân giới, cũng là đại đa số tu sĩ cạn kiệt một sinh chi lực cũng vô pháp đạt tới cao độ. Tại Âu Dương Minh Nguyệt miệng bên trong, lại tựa hồ như 800 tuổi đã tính được rất trẻ trung. Bất quá lấy chính nàng thiên tuế cao tuổi mà nói, nàng xác thực có tư cách lấy dạng này ngữ khí chất vấn. Đại bộ phận phân nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ, nếu như không thể tiến thêm một bước lời nói, bình thường đều có thể sống đến 900 tuổi khoảng chừng thần toán tử vẫn chưa tới 800 tuổi, liền lộ ra như thế tuổi già sức yếu, tựa hồ lúc nào cũng có thể chết mất, quả thật làm cho người cảm thấy ngoài ý muốn. Thần toán tử cười nhạt một tiếng, nói, Nguyệt tiên tử coi là lúc trước ta đi tới cái này hắc huyên chi địa, là rất nhẹ nhàng sự tình. Năm đó hắn nhưng là nhận nguyên linh giáo đại giáo tôn truy sát. Toàn bộ nguyên linh giáo, thậm chí toàn bộ Nam Châu đại lục bắc bộ tu chân giới, đều đang điên cuồng đuổi giết hắn. Một tên còn sống mộ linh kỳ tu sĩ, tại tu chân giới lực hiệu triệu lớn bao nhiêu, không có tự mình người đã trải qua mãi mãi cũng không cách nào chuyển xác trải nghiệm. Huống chi nguyên linh giáo còn danh xưng ma đạo 10 đại tông môn một trong bản thân thế lực cường đại cũng đến mức độ không còn gì hơn. tại dạng này bao vây trận đánh bên trong thần toán tử muốn dễ dàng chạy trốn tới hắc huyên chi địa xác thực khả năng không lớn trong lúc đó không biết đạo kinh lịch bao nhiêu ác chiến thu bao nhiêu nội thương mỗi một lần trọng thương dù coi như cuối cùng có thể khỏi hẳn cũng sẽ tương ứng hao tổn không ít thọ nguyên. Âu Dương Minh Nguyệt không nói hai lời, hơi nhấc ngón tay, một đạo tinh xảo kim sắc hồ quang điện bắn ra, lóe lên chui vào thần toán tử thể nội, nhanh chóng dạo qua một vòng, lại từ thần toán tử huyệt bách hội bên trong lộ ra, trở lại Âu Dương Minh Nguyệt thể nội. Thần toán tử vẫn như cũ ngồi ở chỗ đó, không nói một lời, tựa hồ mảy may cũng không lo lắng Âu Dương Minh Nguyệt sẽ ám toán hắn. Lấy hắn hiện tại bộ dáng này, còn cần đến người khác tới giết A. Âu Dương Minh Nguyệt trên mặt, cực nhanh hiện lên một vòng vẻ không vui thần toán tử cười cười, nói, không có ý tứ, nguyệt tiên tử, tại hạ bộ dáng như vậy, để tiên tử thất vọng. Hỗn nguyên thượng nhân sắc mặt cũng biến thành rất khó coi. Bọn hắn trải qua thiên tân vạn khổ lại tới đây, còn bốc lên đắc tội hắc huyên lãnh chúa cử đại phong hiểm, chính là vì tìm tới cái này thần toán tử, cùng bọn hắn cùng đi tầm bảo, ai ngờ thần toán tử cũng đã dạng này tuổi già sức yếu, ngay cả nói một câu đều thở dốc không thôi. Lần này, tính toán xem như toàn bộ thất bại hỗn nguyên thượng nhân cho dù hàm dưỡng cho dù tốt cũng khó có thể kiềm chế trong lòng kia vô cùng vô tận phiền muộn cuộc làm ăn này làm tốt không có lời thần toán tử mảy may đều không thèm để ý tâm tình của hắn ánh mắt chỉ ở trên người hắn nhất chuyển liền chuyển hướng tiêu phàm tuyết trắng thọ lông mày nhẹ nhàng giơ lên khe rãnh tung hoành trên mặt lộ ra nhiều hứng thú thần sắc mỉm cười nói vị tiểu hữu này khí tức trên thân rất cổ quái a hẳn là các ngươi đã cùng quỷ ảnh tử sông đạo hữu giao thủ qua rồi tiêu phàm mỉm cười thoảng qua khom người một chút, nói, đáp bạn mắt sáng như đuốc, xác thực như thế Âu Dương Minh Nguyệt từ tốn nói, quỷ ảnh tử đã bị hắn thu thập cho dù thần toán từ sớm đã nhìn thấu hết thảy thế sự, trời long đất nở cũng sẽ không chớp mắt mắt, nghe tới Âu Dương Minh Nguyệt câu nói này, vẫn như cố kinh hãi, hỏi, thu thập rồi. Đây là ý gì, thu thập chính là thu thập, còn có thể có cái gì ý tứ gì khác Âu Dương Minh Nguyệt ngữ khí bình tĩnh như trước. Tựa hồ tại cái này trong thời gian thật ngắn, liền đã thu thập xong tâm tình của mình thần toán tử giật mình nhìn xem tiêu phàm chốc lát mới nhẹ nhàng gật đầu nói đây thật là không tưởng được quả thật là từ xưa anh hùng xuất thiếu niên quỷ ảnh tử phách lối một thế không nghĩ tới cuối cùng vẫn là chết tại các ngươi chính đạo tông môn tu sĩ trong tay tiêu phàm lần nữa không người một chút khách khí nói đáp bạn quá khen tại hạ chỉ là vận khí tương đối tốt mà thôi ngược lại là tại hạ có một chuyện không rõ còn muốn mời đáp bạn vì ta giải hoặc thần toán tử cười hắc hắc thở dốc một hơi nói tiểu hữu là muốn biết ta chỗ này linh khí nơi phát ra là cái gì sao? Đúng vậy, không là địa mạch linh nhãn, hết lần này tới lần khác linh khí lại là như thế tinh thuần, tại hạ thật đúng là là nghĩ không ra nguyên nhân gì tiêu phàm đàng hoàng nói. Tại thiên diệu cung bí điện, hắn cũng nhìn thấy qua cùng loại không gian độc lập, bất quá thiên diệu cung bí điện so hắc huyên chi địa thì nhỏ hơn nhiều, thiên diệu cung tiền bối tổ sư, lấy quảng đại thần thông rời một ngụm cỡ nhỏ linh tuyền đến bí điện bên trong, mới có thể bảo chứng bí điện vạn năm qua một mực cỏ cây trường thanh, phong cảnh như vẽ bất quá liền tinh thuần trình độ mà nói, thiên diệu cung bí điện linh khí, tựa hồ còn không bằng thần toán tử cái này nho nhỏ vườn hoa. Thần toán tử cười nói, cái này nguyên nhân nói đến cũng đơn giản, ta ở đây khảm nạm một viên linh thạch cực phẩm linh thạch cực phẩm. Tiêu phàm giật nảy cả mình, đó là chân chính đồ vật trong truyền thuyết, hắn chỉ ở cổ tịch bên trên gặp qua một chút vụn vặt ghi chép, từ xưa đến nay, toa ma giới linh thạch cực phẩm liền thưa thớt, cũng không biết muốn bao nhiêu năm mới có thể xuất hiện như vậy một viên. Nghe nói linh thạch cực phẩm nhất định phải tại cực phẩm khoáng mạch trong linh nhãn mới có thể sinh ra, đồng thời không nhất định cực phẩm khoáng mạch trong linh nhãn liền nhất định sẽ sinh ra linh thạch cực phẩm, loại này tỷ lệ cực ít. Khó trách cái này trong tiểu hoa viên linh khí, tinh thuần như thế, thậm chí so địa mạch linh nhãn linh khí còn tinh khiết hơn được nhiều. Đúng vậy thần toán tử trên mặt hiện lên một tia cười lạnh. Không phải, lúc trước ta như thế nào lại bị nguyên linh giáo kia lão bất tử truy sát. Hừ hừ, hắn muốn, lão tử lệch không cho hắn, hắn lại nó làm gì được ta? Một lời đến đây, thần toán tử khe rãnh tung hoành trên mặt bỗng nhiên hiện ra một cỗ ngạo khí. Có thể tu luyện tới nguyên anh hậu kỳ cảnh giới, ai không phải thiên tư chắc tuyệt tài trí chi sĩ, càng là có bản lĩnh người, kia tính tình liền càng cứng rắn, tuyệt không phải ngươi quyền đầu cứng liền nhất định có thể để người khác đều phục tức giận. Không có viên này linh thạch cực phẩm. Người cũng chưa chắc có thể chống đỡ đến bây giờ Âu Dương Minh Nguyệt chậm rãi nói. Lúc trước tai họa bởi vì viên này linh thạch cực phẩm mà lên, cuối cùng thần toán tử lại bởi vì viên này linh thạch cực phẩm mà có thể tại hắc nguyên chi địa kiên trì cho tới bây giờ viên này linh thạch cực phẩm không phải là công tội thật đúng là rất khó nói nếu như năm đó thần toán tử sảng khoái đem viên này linh thạch cực phẩm hiến cho nguyên linh giáo đại giáo tôn tự nhiên là sẽ không phát sinh về sau hết thảy bất quá bởi như vậy thần toán tử lại qua không được mình một cửa ải kia làm người là phải có ngông nghênh thần toán tử cười hắc hắc nói bất kể nói thế nào chư vị ở xa tới là khách, đều mời ngồi đi. Trước khi chết, còn có thể nhìn thấy lão bằng hiếu, ứng nào đó rất vui vẻ. Ha ha, trong hoa viên không có cái bàn bàn trà, Âu Dương Minh Nguyệt không nói hai lời, liền là khoanh chân ngồi xuống. Hỗn nguyên thượng nhân mặt âm trầm, cũng tại ngồi xuống một bên. Tiêu phàm cười cười, vẩy lên bạch bào, cũng ngồi xuống. Nguyệt tiên tử, đã ba vị thật xa đến nơi này, khẳng định là vô sự không đăng tam bảo điện. Nói đi, có gì cần ta hỗ trợ, chỉ cần ta có thể làm đến, ta nhất định hết sức thần toán tử vừa cười vừa nói, nhìn qua, hắn tinh khí thần so lúc trước muốn tốt một chút. Âu Dương Minh Nguyệt cười nhạt một tiếng, nói, ta nghĩ mời người cùng chúng ta cùng đi tìm kiếm thiên hương ngọc lộ thiên hương ngọc lộ. Thần toán tử tiếu dung cứng ở trên mặt, lộ ra cực kỳ vẻ kinh ngạc. Bất luận một vị nào người tu chân, nghe tới thiên hương ngọc lộ về sau, cơ hồ đều là vẻ mặt như vậy, đều không ngoại lệ. Audio điện tử võ tấn bền đáng tiếc trừ phi người bây giờ liền có thiên hương ngọc lộ nếu không ta thật giúp không được gì thần toán tử vẻ kinh ngạc cũng là lóe lên liền biến mất lập tức cười khổ một tiếng thở dài nói lấy hắn tình hình bây giờ một mực trốn ở cái này dùng linh thạch cực phẩm cấu trúc ra tiểu thế giới bên trong tĩnh dưỡng điều tức có lẽ còn có thể lại sống cái một hai mười năm chỉ cần vừa đi ra khỏi nơi này lúc nào cũng có thể vô tật mà chấm dứt thọ hết chết già Âu Dương Minh Nguyệt trầm mặc một lát chậm rãi nói vậy phải xem người có nguyện ý hay không bắt buộc mạo hiểm bắt buộc mạo hiểm. Làm sao mạo hiểm, thần toán tử ánh mắt sáng lên, lập tức hỏi, Âu Dương Minh Nguyệt cổ tay khẽ đảo, một viên đỏ tươi đan dược xuất hiện tại nàng tuyết trắng trong lòng bàn tay, viên đan dược kia có đậu hà lan lớn nhỏ, vừa mới xuất hiện, một cỗ cay độc khí tức liền là đập vào mặt, có thể thấy được dược lực cực kỳ mãnh liệt bá đạo. Vừa thấy được viên đan dược kia, nghe được kia cay độc khí tức, thần toán tử con người bỗng dưng co vào, già nua trên khuôn mặt kia trồng chất nếp nhăn, tựa hồ cũng trong nháy mắt thẳng băng. Vô tình đan, chốc lát, thần toán tử mới ăn một chút nói ra dạng này ba chữ. Hỗn nguyên thượng nhân ánh mắt cũng biến thành có chút quái dị, nhìn một chút đỏ tươi đan dược, lại nhìn một chút thần toán tử tóc trắng phơ, nguyễn bỗng nhúc nhích bờ môi, không biết nên nói cái gì cho phải. Chỉ có tiêu phàm thần sắc như thường, thân là Kim Châu Thành Y Thánh, hắn đương nhiên biết cái gì gọi là vô tình đan. Loại đan dược này đã là cứu mạng thuốc hay, cũng là vô tình tuyệt tình độc dược. Nói cho cùng, kỳ thật liền là dựa vào cường hoành bá đạo dược lực, cưỡng ép kích phát thân thể tất cả tiềm năng, trong đó cũng muốn kích phát thần hồn tiềm năng, để vốn đã giàu hết đèn tắt người sắp chết, lại kéo dài thời gian nhất định tuổi thọ. Về phần đến cùng riêng dài bao nhiêu thọ nguyên, muốn xem mọi người tình hình mà định ra. Giống thần toán tử dạng này thần hồn cực nó mạnh mẽ hậu kỳ đại tu sĩ. Cưỡng ép kích phát thần hồn tiềm năng về sau, có lẽ còn có thể kéo dài 2 năm tuổi thọ. Nếu như là bình thường kim đan kỳ tu sĩ, có thể kéo dài 2 3 năm tuổi thọ, liền xem như cực hạn. Trên thực tế, lấy bây giờ thần toán từ tình hình, nhục thể của hắn tiềm năng đã đến cực hạn. Như thế nào đi nữa kích phát, cũng tác dụng không lớn, vô tình đan chân chính muốn kích phát là hắn thần hồn tiềm năng. Có thể nghĩ, thần hồn tiềm năng bị kích phát về sau, cưỡng ép kéo dài sinh mệnh, đối thần hồn tổn hại, cũng là chí mạng. Một khi thần hồn tiềm năng tiêu hao hầu như không còn chẳng những người uống thuốc sẽ lập tức tử vong ngay cả thần hồn đều sẽ cùng theo hủy diệt từ nay về sau tại thế gian này hoàn toàn biến mất không còn có luân hồi chuyển thế khả năng đó là chân chính bỏ mình đèn tắt cái này vô tình đan vốn là vì chính ta chuẩn bị âu dương minh nguyệt không chậm không nhanh nói ngữ khí bình tĩnh như trước tựa hồ nói là một kiện cùng nàng hào không liên quan sự tình nàng đã thiên tuế cao tuổi cơ hồ đột phá nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ thọ nguyên cực hạn lấy tiêu phàm xem ra, Âu Dương Minh Nguyệt dưới mắt đã là ở vào khoảng nguyên anh hậu kỳ cùng mộ linh kỳ ở giữa. Thật giống như hắn năm đó, cảnh giới bên trên hay là kim đan hậu kỳ, lại có thể phát huy ra nguyên anh tu sĩ bộ phân uy năng, chính là cường đại nhất kim đan hậu kỳ tu sĩ. Lấy thọ nguyên mà nói lời nói, so phổ thông kim đan hậu kỳ tu sĩ sống lâu số lượng 10 năm. 10 điểm bình thường, nhưng mà đây cũng là cực hạn, nếu như không thể tại gần đây đặt chân ngộ linh kỳ, Âu Dương Minh Nguyệt cuối cùng cũng chỉ có ôm hận vẫn lạc một đường. Nàng chuẩn bị cho mình một viên vô tình đan, thực tế quá đương nhiên. Âu Dương Minh Nguyệt dạng này tính nết, so đại đa số nam nhân còn muốn kiên cường, không đến cuối cùng một khắc, vĩnh viễn không nói bại. Thần toán tử gắt gao tiếp cận viên kia đỏ tươi đan dược, cổ họng không ngừng nhấp nhô, ở sâu trong nội tâm không thể nghi ngờ đang tiến hành nhất giao phong kịch liệt muốn hay không liều mạng một lần đi truy tầm kia trong cõi u minh cuối cùng một tia tiến giai cơ duyên, thực tế là không dễ định đoạt. Trong tiểu hoa viên trở nên cực kỳ yên tĩnh, ai cũng không lên tiếng. Cũng không biết trôi qua bao lâu, thần toán tử thở phào một hơi, đem ánh mắt chưa từng tình đan bên trên thu hồi lại, thở hào hển nói, các người muốn đi tìm thiên hương ngọc lộ, bây giờ đạt được chút như thế nào manh mối. Tiêu phàm âm thầm vật đầu, đây mới là tâm trí thành thục người nên có thái độ. Dù là đối mặt thiên hương ngọc lộ dạng này tuyệt đại dụ hoặc, cũng không dễ dàng làm quyết định. Âu Dương Minh Nguyệt lại là ống tay áo lắp một cái, trong hư không quang mang lấp lánh, một bộ địa đồ nổi lên, chính là ba mảnh ngọc bài liều cùng một chỗ về sau đạt được kia bức bản đồ. Thần toán tử không chớp mắt chằm chằm lấy địa đồ nhìn một lát, chậm rãi nói, đây chỉ là nửa bức bản đồ. Ừm Âu Dương Minh Nguyệt khẽ vuốt cầm có lẽ là một nửa, có lẽ ngay cả một nửa cũng chưa tới, có lẽ chỉ kém một bước cuối cùng. Ba người chúng ta bói toán kết quả, chính là đến nơi đây tìm người ổ thần toán tử trong mắt tinh quang lấp lẽ, tại hỗn nguyên thượng nhân cùng tiêu phàm mặt bên trên qua lại đảo qua. Nếu như nói này người trên mặt còn có một cái bộ vị không giống như là gần đất xa trời lão nhân, đó chính là hắn con mắt, vẫn như cũ thanh tịnh sáng tỏ, cơ chí phi thường. Đạo hữu hẳn là đến từ nhạc Tây hỗn nguyên thượng nhân A. Chốc lát, thần toán tử mỉm cười nói, có vẻ như đi vào động phủ đến nay, Âu Dương Minh Nguyệt còn không có chủ động cho thần toán tử dẫn giới qua đồng bạn của mình. Đây không phải phong cách của nàng. Ai ngờ ứng linh trẻ cứ như vậy đem hỗn nguyên thượng nhân nhận ra được, không uổng công thần toán tử dạng này ngoại hiệu. Hỗn nguyên thượng nhân khom người một chút, nói, chính là tại hạ hỗn nguyên tử, kính đã lâu đáp bạn đại danh, hôm nay nhìn thấy, thịnh danh chi hạ, quả nhiên vô hư không dám nhận. Đạo hữu hỗn nguyên thuật tính, tại hạ cũng đã sớm nghe nói qua, chỉ là một mực không có thời gian đi nhạc tây bái phỏng đạo hữu. Không nghĩ tới gần đất xa trời thời điểm, còn có thể nhìn thấy đạo hữu. Hạnh thế nào chi? Thần toán tử cũng khách khí nói, Hỗn Nguyên thượng nhân nếu như chỉ là nhạc Tây địa khu một tên bình thường hậu kỳ đại tu sĩ, chủ yếu tại Nam Châu đại lục đông bắc một vùng hoạt động thần toán tử, cũng chưa chắc liền nghe nói qua đại danh của hắn. Nhưng Hỗn Nguyên thượng nhân truyền thừa Hỗn Nguyên thuật tính đại danh đỉnh đỉnh, thần toán tử tự nhiên là biết đến. Hai người hàn huyên khách khí vài câu, thần toán tử lấp lánh ánh mắt, chuyển qua Tiêu phàm trên mặt, nhẹ nói, đạo hữu thực tế còn quá trẻ, xin thứ cho tại hạ mắt phụng về. Bất quá đạo hữu quang minh lẫm liệt sở tu công pháp đường hoàng chính đại cũng hẳn là chính đạo tông môn dòng chính truyền nhân không phải là thái cực môn nhân tài mới nổi vô cực sinh thái cực nam châu đại lục thập đại chính đạo tông môn truyền thừa công pháp cùng vô cực môn giống nhau đến mấy phần chính là thái cực môn vô cực môn xuống dốc đã lâu thần toán tử chưa hề cùng vô cực truyền thừa tu sĩ cấp cao đã từng quen biết không biết hạo nhiên chính khí ngược lại cũng hợp tình hợp lý tiêu phàm hạ thấp người nói cực khổ đạo hữu quá khen Tại Hạ Tiêu Phàm, chính là vô cực truyền nhân, vô cực truyền nhân. Vô cực chín tướng, thần toán tử lúc này là thật kinh hãi, lần nữa trên dưới quan sát Tiêu Phàm tới. Nghĩ không ra Tiêu đạo hữu vậy mà là vô cực chín tướng truyền nhân, khó trách. Nói, ánh mắt tại Âu Dương Minh Nguyệt trên mặt quét tới, tựa hồ thâm ý sâu sắc. Liên tưởng đến hai người bọn họ là mấy trăm năm giao tình, có lẽ Âu Dương Minh Nguyệt có một ít ẩn tàng phải rất sâu bí mật, thần toán tử cũng có biết một hai. Âu Dương Minh Nguyệt sáng tỏ hạnh nhân trong mắt cực nhanh hiện lên một vòng nghiêm khắc chi sắc. Thần toán tử phảng phất đột nhiên nghĩ đến cái gì cấm kỵ, liền vội vàng đem ánh mắt rời. Đối mặt tiêu phàm, mỉm cười nói: đã sớm từng nghe nói vô cực chín tướng đại danh. Hôm nay rốt cuộc tận mắt nhìn đến vô cực chín tướng dòng chính truyền nhân, quả nhiên là hữu duyên hỗn nguyên thượng nhân. vừa cười vừa nói, như đáp bạn nguyện ý cùng ta tất cả cùng đồng thời đi tìm ngày đó hương ngọc lộ lời nói. Trên đường đi chính dễ dàng trao đổi lẫn nhau một chút thuật tính tâm đắc. Tại hạ cũng đã sớm nghe nói qua vô cực chín tướng thần kỳ nhiều năm như vậy, vẫn luôn muốn cùng một vị chân chính vô cực dòng chính truyền nhân hảo hảo giao lưu trao đổi đâu. Vừa nhắc tới lời này gốc dạ, thần toán tử sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, cười khổ nói, hỗn nguyên đạo bạn tuy là một phen ý đẹp, làm sao tại hạ thân thể này, thực tế là bất tranh khí. Cho dù có vô tình đan, chỉ sợ cũng khó mà giúp được gấp cái gì, lại là muốn gọi các vị đạo hữu thất vọng hỗn nguyên thượng nhân không khỏi sướng sờ. Không nghĩ tới một phen chắc trở về sau, thần toán tử cuối cùng vẫn là cự tuyệt vô tình đan cùng thiên hương ngọc lộ dụ hoặc. Tỉ mỉ nghĩ lại, kỳ thật thần toán tử quyết định như vậy không chỉ là căn cứ vào bất đắc dĩ, cũng rất hiện thực. Dù coi như hắn ăn vào vô tình đan, có khả năng duyên dài, cũng chỉ có chỉ là hai ba 10 năm thọ nguyên, tại cái này hai trong vòng 30 năm, có phải là có thể thuận lợi tìm tới thiên hương ngọc lộ còn phải hai chuyện, trong đó gian nan hiểm trở, kia là không cần phải nói, tuyệt đối thiếu không được. Dù coi như là bọn hắn dạng này hậu kỳ đại tu sĩ, cũng tùy thời đều có nguy hiểm có thể chết đi. Coi như vận khí không tệ, tại trong hai ba mươi năm tìm được thiên hương ngọc lộ, có phải là mỗi người có thể phân đến đầy đủ phân lượng, cũng còn chưa nhất định. Vạn nhất thiên hương ngọc lộ phân lượng không đủ lớn băng phân, tiếp xuống thế tất chính là một trận long tranh hổ đấu, thậm chí là sinh tử chi chiến. Lấy hắn tình hình bây giờ, cưỡng ép kích phát thần hồn tiềm lực về sau, sức chiến đấu tất nhiên giảm bớt đi nhiều. Hơn phân nửa không phải Âu Dương Minh Nguyệt cùng hỗn nguyên thượng nhân những này đỉnh phong đại tu sĩ đối thủ, bạch bạch làm mướn không công, cuối cùng lại muốn dựng vào mình kia trong cõi u minh một tia chuyển thế cơ hội sống lại. Ngẫm lại thật sự là không có lợi, Âu Dương Minh Nguyệt chậm rãi nói, luân hồi chi đạo, từ trước đều chỉ là nghe đồn, từ không có người chân chính nghiệm chứng qua. Loại chuyện này, quá mức hư vô mờ mịt, nếu như là ta, chỉ cần có một tuyến tiến giai cơ hội, đều sẽ không dễ dàng bỏ qua ngươi theo chúng ta cùng đi tầm bảo, kém nhất kết quả chính là vẫn lạc, thần hồn câu diệt, vĩnh thế không được siêu sinh nhưng mà một khi tìm tới thiên hương ngọc lộ, lập tức liền có thể tiến dai, đặt chân ngộ linh kỳ, từ đây đạp lên vĩnh sinh đại đạo. Người không theo chúng ta đi, liền dưới mắt tình hình này, tối đa cũng liền còn có thể sống cái 3 năm 5 năm. Vì một cái hư vô mờ mịt luân hồi chuyển thế, lại triệt để từ bỏ vĩnh sinh đại đạo một cơ hội, chẳng lẽ không ngu xuẩn a à? Thần toán tử lại tựa hồ như tâm ý đã quyết, cười cười, nói, người có chí riêng, không thể cưỡng cầu ta lại liền nguyện ý tin tưởng luân hồi chuyển thế nghe đồn. Âu Dương Minh Nguyệt gương mặt xinh đẹp có chút chìm xuống dưới. Thật vất vả đến nơi này, lại tay không mà quay về, dù coi như là Âu Dương Minh Nguyệt, cũng có chút kìm nén không được trong lòng phẫn uất. Trong tiểu hoa viên bầu không khí lập tức trở nên hết sức khó xử. Có lẽ, trừ vô tình đan, chúng ta còn có thể thử một chút biện pháp khác đúng lúc này, Tiêu Phàm mở miệng, nhẹ nói. Sáu đạo ánh mắt lập tức đồng thời tụ tập đến trên mặt của hắn. Tiêu Phàm không chậm không nhanh nói, ta nghĩ trước cho đáp bạn xem bệnh bắt mạch không biết có thể. "Ồ, Tiêu Đạo Hữu là lang trung a." Hỗn Nguyên thượng nhân cười nói, "Tốt gọi đáp bạn biết được, Tiêu Đạo Hữu tuy còn trẻ tuổi, lại là Kim Châu Thành Y Thánh, Kim Châu Thành Y Thánh." "Cái này ta còn thực sự là không tưởng được." "Cũng được, Tiêu Đạo Hữu, mời." Thần toán tử lấy làm kinh hãi, lập tức cười đem cổ tay của mình ngả vào Tiêu Phàm trước mặt. Cái này thủ đoạn gầy đến như là một đoạn củi khô, làn da cực độ lỏng, da đốm ngồi trải rộng, lốm đốm lấm tấm, quả nhiên là nhìn thấy mà giật mình. Tiêu Phàm đưa tay phải ra ba ngón tay, nhẹ nhàng khoác lên thần toán tử thon gầy mạch trên cổ tay, hai mắt có chút bắt đầu híp mắt. Trọn vẹn thời gian một chén trà quá khứ, Tiêu Phàm mới chậm rãi đem ngón tay thu hồi lại, song nghi nhíu chặt, trầm giọng nói, huyết mạch khô kiệt, sinh cơ đem tuyệt thần toán tử nhẹ gật đầu, cũng tịnh không thế nào uể oải, hắn thân thể của mình, tự mình biết, có thể sống tới ngày nay, đã sớm bị chính hắn đem giọt cuối cùng tiềm lực đều ép ép khô. Tại dưới tình hình như vậy, còn muốn cưỡng ép kéo dài thọ nguyên, trừ thiêu đốt thần hồn chi lực, lại không có những biện pháp khác có thể nghĩ. Trừ phi có thể tìm tới trong truyền thuyết những cái kia nghịch thiên linh dược, có lẽ còn có thể lại sống cái 350 năm. Chỉ bất quá dạng này linh dược, chẳng những cực kỳ hiếm thấy, cho dù có người may mắn tìm tới một gốc, đó cũng là dự kín không nói ra, nhất định sẽ lưu cho mình sử dụng, tuyệt sẽ không cầm cho người khác. Muốn lại kích phát thân thể tiềm lực, kia là khả năng không lớn, nhưng muốn để bộ thân thể này bất hủ, bảo tồn một đoạn thời gian, tại hạ ngược lại là còn có cái biện pháp có thể thử một chút tiêu phàm cũng không để ý tới hỗn nguyên thượng nhân cùng Âu Dương Minh Nguyệt rõ ràng thất vọng ánh mắt, vẫn như cũ không chậm không nhanh nói. Để nhục thân bất hủ, tiêu đạo hiếu, người cái này là ý gì? Thần toán tử tuyết trắng sau mi trong chớp nhoáng dương lên, rất kinh ngạc hỏi, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ nghi hoặc. Tiêu phàm trầm ngâm, tựa hồ ngay tại tìm từ, chốc lát mới nhẹ nói, không dối gạt đáp bạn nói, chúng ta nghĩ mời đạo hữu cùng đi tìm kiếm thiên hương ngọc lộ, liền là muốn nhờ đạo hữu bói toán chi năng. Người ý tứ, là chỉ cần hồn phách của ta là được. Không cùng tiêu phàm nói xong, thần toán tử liền rất không khách khí đánh gãy hắn. Có chút thô lỗ hỏi, tiểu tử này, chẳng lẽ muốn đem mình rút hồn luyện phách không thành? Không khỏi quá mức độc ác, đúng vậy tiêu phàm lại không thèm để ý chút nào hắn không khách khí, nhẹ gật đầu, nghênh tiếp thần toán tử ánh mắt phẫn nộ, không có chút nào trốn tránh chi ý. Y theo người biện pháp, có thể vì hắn bảo trì nhục thân bất hủ bao lâu thời gian. Lúc này hỏi thăm, lại là Âu Dương Minh Nguyệt, hiển nhiên nàng đã đại khái hiểu rõ tiêu phạm ý nghĩ. Ngồi người ở chỗ này, ai đều không phải xuẩn tài. Quá dài không dám nói, 350 năm vẫn là có thể tiêu phàm khẳng định nói. Phương pháp này, lại là hắn từ bính lão tiên sinh nơi đó học được, bính lão tiên sinh đặc chế dược chấp. Có thể làm cho người nhục thân bất hủ, càng có thể trị bệnh cứu người. Có 350 năm, vậy liền đầy đủ Âu Dương Minh Nguyệt vô tình đan, nhiều nhất liền có thể vì thần toán tử kéo dài hai ba mười năm tuổi thọ. Thần toán tử tình hình, cùng đinh sán lúc trước tình hình lại từ khác biệt, đinh sán nhục thân tiềm lực vẫn chưa hao hết, tiêu phàm cho hắn một đoạn hồn hương mộc. Ổn định hắn nguyên thần, sống lâu mấy chục năm, không thành vấn đề. Thần toán tử là huyết mạch khô kiệt, nhục thân sinh cơ cơ hồ đoạn tuyệt. Đơn thuần sử dụng hồn hương mộc, không có tác dụng, thần toán tử lạnh cười nói, nguyên thần xuất khiếu, không có nhục thân tầm bổ, đừng bảo là 350 năm, liền xem như tầm năm 3 tháng, đều nhịn không nổi thân là thành danh đã lâu nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ, nguyên thần xuất khiếu đối thần toán tử mà nói không coi là nhiều khó, khó khăn là thời gian dài nguyên thần xuất khiếu. Cho nên, chúng ta chỉ cần cho đáp bạn tìm một cái thích hợp thể xác là được. Cái này 350 năm bên trong, một khi tìm tới thiên hương ngọc lộ, đáp bạn liền có thể trở về nhục thân của mình lại nghĩ biện pháp tiến giai nếu như thiên hương ngọc lộ thật có trong truyền thuyết như thế hoàn toàn không nhìn bất luận cái gì bình cảnh công hiệu, kia thần toán tử tiến giai cơ hồ là tất nhiên. Hắn đặt chân đại tu sĩ cảnh giới đã mấy trăm năm, chân nguyên pháp lực đầy đủ hùng hậu, sở dĩ không thể lên cấp, thuần túy là trong cõi u minh thiên ý quý nhiễu. Đoạt xá con đường này, người liền không cần nghĩ, ứng nào đó đã đoạt xá qua một lần, cỗ này vốn cũng không phải là ta nhục thân của mình ứng linh trạch lạnh lùng nói một câu như vậy. Tu sĩ mặc dù có thể đoạt xá, nhưng mỗi tên tu sĩ trong cuộc đời nhiều nhất có thể đoạt xá một lần mà lại đoạt xá về sau nếu như nhục thân không thích hợp tất nhiên sẽ dẫn đến cảnh giới giảm lớn thậm chí bởi vì nhục thân hạn chế ngày sau lại cũng khó có thể tu luyện về ban đầu cảnh giới dù sao cái gọi là linh thể linh căn cùng nhục thân cùng một nhịp thở vì vậy không phải vạn bất đắc dĩ tu sĩ bình thường cũng sẽ không đoạt xá cũng là khỏi phải đoạt xá chỉ là tạm thời sống nhờ mà thôi tiêu phàm mỉm cười nói ta chỗ này có một vật có lẽ phù hợp, không ngại mời đáp bạn nhìn thấy thế nào. Nói, ống tay áo lắp một cái, trên ngón tay xanh biết chiếc nhẫn hào quang tỏa sáng, một cỗ cuồng xa càn quét mà ra, đảo mắt hóa thành thân cao bảy thước thổ hoàng sắc ma ngẫu, lặng yên đứng ở tiêu phàm bên cạnh. Ma ngẫu, thần toán tử sau mi nhào lên, thần sắc tựa hồ có chút không vui. Đạo hữu nếu là vô cực truyền nhân, làm sao lại có loại này tà môn ngoại đạo đồ vật. Giọng nói vô cùng nó chán ghét, tiêu phàm lúc này mới nhớ tới, Thần toán tử lúc trước chính là bị Nguyên Linh giáo đại giáo tôn truy sát, mà Nguyên Linh giáo chính là vô thuật truyền thừa, luyện chế ma ngẫu chi phong tại Bắc Địa cực kỳ thịnh hành. Thần toán tử vừa thấy được thứ này, tự nhiên mà vậy trong lòng tức giận. Chỉ là tạm thời sống nhờ mà thôi, đáp bạn cũng không cần quá để ý Hỗn Nguyên thượng nhân cũng ở một bên khuyên. Nguyên bản tiêu phàm thi triển hóa huyết trúc linh đại pháp, cũng có thể vì thần toán tử luyện chế lại một lần một cỗ nhục thân. Chỉ bất quá, luyện chế nguyên anh kỳ trở lên nhục thân cần quá nhiều cao gia yêu thú vật liệu, hắn hiện tại tài liệu trong tay không đủ. Mà lại, tiêu phàm cho tới bây giờ, cũng chỉ là vì Vũ Văn Chu Nhi tử Vũ Văn nghiễm luyện chế qua một bộ hoàn chỉnh nhục thân, đồng thời bảo trụ hắn Nguyên Anh Sơ Kỳ cảnh giới. Nhưng mà Nguyên Anh Sơ Kỳ cùng Nguyên Anh Hậu Kỳ là hoàn toàn hai chuyện khác nhau, không thể so sánh nổi. Tiêu phàm chính mình cũng bất quá là Nguyên Anh Trung Kỳ, muốn luyện chế ra một bộ Nguyên Anh Hậu Kỳ nhục thân đến, cơ hồ khả năng không lớn. Huống hồ, cũng rất khó tìm đến nhiều như vậy hóa hình hậu kỳ yêu thú vật liệu. Tiêu Phàm vì Phạm Minh thi triển Hóa Huyết Trúc Linh Đại Pháp, bảo trụ hắn nguyên anh trung kỳ cảnh giới, kia cũng chỉ là tu bổ, cũng không phải là hoàn toàn luyện chế lại một lần, dù sao Phạm Minh còn có gần nửa đoạn thân thể tại. Lúc này, dùng thổ ma ngẫu làm thần toán tử nguyên thần tạm thời sống nhờ chỗ, ngược lại là lại phù hợp cũng không có. Thần toán tử lạnh lùng nói, coi như ta không thèm để ý, tại thứ này bên trong ở lâu ta nguyên thần cũng giống vậy sẽ ngày càng suy yếu. 350 năm trôi qua, chỉ sợ ta mình liền thật biến thành ma ngẫu, mà lại, cái này ma ngẫu bất quá chỉ là nguyên anh sơ kỳ cảnh giới, coi là thật gặp được cái gì hung hiểm, có thể tế phải rất sự tinh. Âu Dương Minh Nguyệt không nói hai lời, cổ tay trắng lật một cái, một cỗ hậu thổ tinh hoa khí tức, bỗng nhiên tuôn ra hiện ra. Chỉ gặp nàng trắng noãn trong lòng bàn tay nâng một cái hộp ngọc. Trong hộp ngọc, thì là một đoàn nắm đấm lớn tiểu nhân thổ hoàng sắc chi vật nhìn qua không chút nào thu hút, tựa như là một đống phổ thông đất vàng mà thôi. Nhưng cực kỳ tinh thuần hậu thổ khí tức, chính là từ cái này đoàn hoàng trong đất dâng lên mà ra. Thổ nguyên tinh, tiêu phàm nhẹ nhàng hít một hơi khí lạnh, mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc. Hắn đương nhiên nhận biết thứ này, năm đó đã từng đạt được trứng gà lớn nhỏ một đoàn, chính là ngũ hành hậu thổ chi tinh, về sau toàn bộ tan tiến vào thổ ma ngẫu trong thân thể. Tăng thêm một chút vô cấu tịnh thổ cùng địa nguyên trọng thạch, rốt cuộc đem thổ ma ngấu cảnh giới từ kim đan hậu kỳ tăng lên tới nguyên anh sơ kỳ. Âu Dương Minh Nguyệt trong hộp ngọc cái này một đoàn thổ nguyên tinh. Nhưng so tiêu phàm năm đó ở lệ thú hoang nguyên đạt được kia một tiểu đống phải lớn hơn nhiều, nhiều gấp 3-4 lần, thậm chí còn không thôi. Thượng nhân, người nơi đó nếu là còn có cái gì thổ thuộc tính vật liệu, cũng không ngại lấy ra đi Âu Dương Minh Nguyệt nhẹ nói. Hỗn nguyên thượng nhân cười ha ha một tiếng, không nói hai lời, cũng là cổ tay khẽ đảo, lập tức lại một cỗ hậu thổ tinh hoa khí tức, tràn ngập tại nhau nhỏ hoa trong viên nhìn kỹ lại lại là một đại đoàn vô cấu tịnh thổ phân lượng không tại thổ nguyên tinh phía dưới vô luận thổ nguyên tinh hay là vô cấu tịnh thổ đều là phi thường hiếm thấy thổ thuộc tính thực phẩm vật liệu phổ thông tu sĩ cả một đời đều không gặp được một lần nhưng cân nhắc đến Âu Dương Minh Nguyệt cùng Hỗn Nguyên Thượng Nhân thân phận địa vị bọn hắn có thể móc ra hai thứ đồ này đến cũng tịnh không khiến người quá mức kinh ngạc cái này tu chân giới đồ tốt hơn phân nửa đều tập trung ở bọn hắn những này tu sĩ cấp cao trong tay Tiêu Phạm ánh mắt tinh quang nhấp nháy, thần toán tử lại lạnh lùng nói, cho dù có hai thứ này vật liệu, muốn để cỗ này ma ngẫu lập tức tăng lên tới trung kỳ cảnh giới, kia cũng khả năng không lớn hắn, mặc dù 10 điểm chán ghét nguyên linh giáo đồ vật, lại cũng không đại biểu hắn đối ma ngẫu chưa quen thuộc. Năm đó cùng nguyên linh giáo tu sĩ cấp cao ở giữa, thật đúng là có không ít gặp nhau, lúc này mới cuối cùng chọc đại giáo tôn, bị người đuổi giết đến chân trời góc biển, mấy trăm năm bên trong, chỉ có thể trốn ở cái này ngoài vòng giáo hóa chi địa, kéo dài hơi tàn. Âu Dương Minh Nguyệt từ tốn nói, nếu như lại thêm người viên kia linh thạch cực phẩm, cũng liền không sai biệt lắm lấy Âu Dương Minh Nguyệt chi năng, tự nhiên có thể cảm ứng được, nơi đây linh thạch cực phẩm, cũng là thổ thuộc tính. Mặc dù viên này linh thạch cực phẩm trang ở chỗ này nhiều năm, linh lực đã bị tiêu hao đại bộ phận phân, nhưng vẫn như cũng không phải cao dai linh thạch có thể so. Nếu như cũng dùng nhập vào thổ ma ngẫu bên trong, liền thật sự có thể lập tức tăng lên một cảnh giới. Thần toán tử không khỏi sướng sờ ngơ ngác một chút, mặc dù nói, Nguyên Anh trung kỳ cảnh giới, hắn y nguyên có chút không để vào mắt, nhưng hắn cũng biết, muốn tìm một bộ Nguyên Anh hậu kỳ sống nhờ thể xác, cơ hồ chính là Si Tâm vọng tưởng. Huống hồ ma ngẫu cường hãn, hoàn toàn không phải cùng giai tu sĩ cùng yêu thú có thể so. Cùng cùng giai nhân loại tu sĩ cùng động vật biển tướng so, ma ngẫu yếu tại không có chút nào linh trí. Nhưng mà, nếu hắn nguyên thần gửi giao trong đó, tình hình tự nhiên hoàn toàn khác biệt. Cứ việc còn chưa nhất định có thể cùng chân chính Nguyên Anh hậu kỳ đại tu sĩ đánh đồng, chắc hẳn cũng kém đến không xa. Chỉ ít nguyên anh trung kỳ tu sĩ cùng hóa hình trung kỳ yêu thú, hơn phân nửa không phải là đối thủ. Đương nhiên, giống tiêu phàm dạng này biến thái nguyên anh trung kỳ tu sĩ, kia lại coi là chuyện khác. Mặc dù như thế, thứ này cũng vẫn như cũ sẽ đối nguyên thần tạo thành tổn hại cực lớn thần toán tử lập tức lấy lại tinh thần, nói, trong mắt vẫn như cũ là cự tuyệt thần sắc. Điểm này, đáp bạn cũng không cần lo lắng nói, tiêu phàm trong tay đã hiện ra một đoạn đen thui đầu gỗ, tản ra nhàn nhạt mùi thơm hồn hương mộc, 10.000 năm hồn hương mộc, thần toán tử lập tức lại sửng sốt. Loại này 10.000 năm hồn hương mộc, tại Nam Cực Tiên Ông Linh Dược vườn bên trong trồng ba cây, mỗi một gốc dược linh đều vượt qua vạn năm trở lên, hiệu quả cực dai. Có lẽ tổ sư cũng biết vật này tác dụng rất lớn, vì vậy một hơi tại Linh Dược vườn bên trong trồng ba cây, để tiêu phàm có đầy đủ 10.000 năm hồn hương mộc lấy ra làm lấy lòng. Càng là đối tu sĩ cấp cao, 10.000 năm hồn hương mộc lực hấp dẫn liền càng lớn ngay cả thần toán tử dạng này kiến thức rộng rãi đại nhân vật, đều bị cái này 10.000 năm hồn hương mộc kinh sợ. Có cái này đoạn hồn hương mộc tẩm bổ, ứng đạo hữu nguyên thần tại thổ ma ngẫu bên trong nghỉ ngơi 350 năm, vấn đề sẽ không quá lớn thần toán tử gật gật đầu, nói, xem ra, các người thật sự chính là chuẩn bị sung túc a à. Âu Dương Minh Nguyệt từ tốn nói, người đừng nói cho ta, thật đối thiên hương ngọc lộ không động tâm thần toán tử không khỏi mỉm cười. Thân là nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ, làm sao có thể đối thiên hương ngọc lộ không động tâm. Chốc lát, thần toán tử nói, nói như vậy, dưới mắt chỉ có một nan đề cần phải giải quyết. Còn có khó khăn gì, hỗn nguyên thượng nhân hơi hơi có chút bất mãn, vì mời thần toán tử rời núi, hắn nhưng là ngay cả vô cấu tịnh thổ dạng này bảo bối tốt đều quyên góp ra. Mặc dù cuối cùng là tiêu phàm chiếm tiện nghi, thuận tiện đem hắn mang ngẫu tăng lên một cảnh giới, lại là không tốt thu phí. Không thấy được tiêu phàm mình cũng quyên ra một đoạn 10.000 năm hồn hương mộc sao thứ này giá trị, nhưng càng tại hắn vô cấu phía trên vùng tịnh thổ. Lại nói, thật tìm được thiên hương ngọc lộ, hay là bọn hắn những ngày hậu kỳ đại tu sĩ phải chỗ tốt nhiều nhất, về phần tiêu phàm, muốn hướng ngộ linh kỳ bước tiến vào, kia còn rất sớm đâu, phải chăng có thể thuận lợi tiến giai nguyên anh hậu kỳ đều là ẩn số. Coi như hết thảy không có vấn đề, hỗn nguyên thượng nhân tin tưởng. Vậy ít nhất cũng là mấy chục năm chuyện sau đó, đây đã là thời gian ngắn nhất, chỉ có những cái kia bao nhiêu năm khó gặp tuyệt đỉnh thiên tài, mới có thể tại ngắn ngủi thời gian mấy chục năm bên trong, từ nguyên anh trung kỳ đạp tiến vào hậu kỳ cảnh giới. Tiêu Phàm cố nhiên vô cùng ghê gớm, Hỗn Nguyên thượng nhân cũng tịnh không cho rằng hắn chính là loại kia mấy trăm năm mới xuất hiện một cái tuyệt đỉnh thiên tài. Đến Hỗn Nguyên thượng nhân bây giờ cảnh giới, làm sao có thể thừa nhận người khác so với mình càng thiên tài. Huống chi, coi như tìm được thiên hương ngọc lộ, hơn phân nửa cũng cùng Tiêu Phàm không có quan hệ gì. Chẳng lẽ bọn hắn những này hậu kỳ đại tu sĩ thật sẽ đem như vậy chân quý bảo vật cùng một tên chỉ là hậu sinh vãn bối chia sẻ a. À. Nhất là tiểu tử này còn giết Âu Dương Minh Nguyệt cháu ruột. Đến lúc đó, hắn có thể từ Âu Dương Minh Nguyệt trong tay trốn được tính mệnh, liền muốn cảm ơn trời đất. Thần toán tử mảy may cũng không để ý tới Hỗn Nguyên thượng nhân điểm tiểu tâm tư kia, trầm giọng nói, ba tương lai cái này Hắc Uyên chi địa, không phải lần theo bình thường con đường tiến đến a. À. Hắc Uyên mấy vị lãnh chúa, cũng không có dễ nói chuyện như vậy huống chi tiêu đạo hữu còn tại hắc uyên động thủ giết người hỗn nguyên thượng nhân nhịn không được hỏi cái này hắc uyên lãnh chúa không có trong truyền thuyết đáng sợ như vậy a à? thần toán tử nhìn hắn một chút nhẹ nói cái này muốn nhìn là ở nơi nào nếu như là tại bên ngoài thượng nhân tự nhiên không sợ hãi chút nào nhưng ở đây vậy coi như khó nói âu dương minh nguyệt đôi mi thanh tú nhẹ nhàng nhăn lại hỏi chẳng lẽ nơi này không gian cấm chế chi lực đối bọn hắn không có tác dụng a à? thần toán tử lắc đầu nói đó cũng không phải không gian cấm chế chi lực đối với người nào đều là giống nhau bất quá bọn hắn tại hắc uyên lâu ngày đã sớm lục lọi ra một bộ đối phó không gian cấm chế chi lực đi biện pháp hữu hiệu bộ này biện pháp kẻ ngoại lai là rất khó làm cho rõ ràng âu dương minh nguyệt khẽ vuốt cằm lạnh nhạt nói tả hiếu bất quá là luyện thể thuật chém giết gần người loại hình tại chân nguyên pháp lực lớn thụ áp chế thời điểm luyện thể thuật cùng chém giết gần người tự nhiên là chiến thắng chi đạo thần toán tử chậm rãi nói, nói thật, ta cũng không có cùng bọn hắn giao thủ qua, chỉ là năm đó từng có gặp mặt một lần. bọn hắn đến cùng có thứ gì khó lường thần thông, ta cũng không rõ ràng lắm. nhưng qua nhiều năm như vậy, còn từ không có người có thể tái hắc uyên nháo sự về sau, lại bình yên vô sự rời đi tiêu phàm hỏi, chúng ta có tiến vào nơi đây lệnh bài, muốn rời đi nơi này, lệnh bài này không dùng được a? À? không dùng được thần toán tử quả quyết lắc đầu, tiến đến lệnh bài cùng đi ra lệnh bài, là hoàn toàn khác biệt. Bởi vì tới đây tị nạn người, không thể tùy tiện ra vào chỉ có thể tiến vào không thể ra. Hỗn nguyên thượng nhân hỏi, thế thì cũng không phải, có thể tiến đến, cũng có thể ra ngoài. Nhưng người sau khi ra ngoài, lại nghĩ trở về, liền muốn lại giao nạp phí tổn. Nơi này chính là cái chỗ tránh nạn, không phải nhà mình, có thể tới lui tự nhiên. Nói thật ra, muốn đi vào nơi đây, muốn giao nạp phí tổn thật đúng là không ít, năm đó kém chút liền đem ta móc sạch thần toán tử cười khổ nói chỉ là muốn chút phí dụng lời nói, cũng không coi là nhiều lớn nan để Âu Dương Minh Nguyệt không để ý chút nào nói. Mặc dù cùng là hậu kỳ đại tu sĩ, thần toán tử nhưng so với nàng nghèo nhiều, cơ hồ hoàn toàn không thể so sánh. Hạo thiên tông dạng này ngật đứng không ngã, trường thịnh không suy siêu cấp đại tông môn, vạn năm qua không biết tích xúc bao nhiêu tài phú. Thần toán tử này cùng đơn thương độc mã sông sáo giang hồ độc hành khách, tại Âu Dương Minh Nguyệt trong mắt, chính là nghèo rất mùng tơi chi sĩ. Lúc trước Thiên Diệu Tiên Tử cùng Tiêu Phàm đồng hành thời điểm, cơ hồ tất cả chiến lợi phẩm đều thuộc về Tiêu Phàm tất cả, Thiên Diệu Tiên Tử từ không chia sẻ. Không chỉ bởi vì Thiên Diệu Tiên Tử rất kiêu ngạo, càng quan trọng là bởi vì nàng giàu có, kia một chút xíu chiến lợi phẩm, Thiên Diệu Tiên Tử căn bản liền không để vào mắt. Chỉ sợ không chỉ là phí tổn đơn giản như vậy, còn có cái vấn đề mặt mũi. Thần Toán Tử nhíu mày nói, một khi đáp ứng cùng Âu Dương Minh Nguyệt bọn người đồng hành, Thần Toán Tử tâm thái lập tức liền có chuyển biến lớn một cách tự nhiên biến thành người một nhà, bắt đầu vì toàn bộ đoàn đội tiền cảnh lo lắng. Âu Dương Minh Nguyệt lạnh nhạt nói, như là đã đến nơi này, sự tình luôn luôn phải giải quyết chẳng lẽ khoanh tay chịu chết. Thần Toán Tử gật gật đầu, đang muốn mở miệng, lại chỉ nghe một cái vang dội thanh âm bỗng nhiên vang lên. Có bằng hữu từ phương xa tới, cũng không nói quá. Thanh âm này ầm ầm, dường như sấm sét, hoàn toàn không nhìn trong động phủ bên ngoài hết thảy pháp trận cấm chế, cuồn cuộn mà đến, tại mỗi người bên tai vang vọng là đại lãnh chúa, thần toán tử sắc mặt hơi đổi một chút, thấp giọng nói. Cùng lúc đó, tay vừa nhấc, chỉ thấy hào quang màu vàng đất lấp lánh, một cái trứng gà lớn nhỏ màu vàng tinh thạch từ trong hư không nổi lên, trực tiếp bay vào thần toán tử trong tay, thủ đoạn lại lật một cái, liền không thấy bóng dáng. Toàn bộ tiểu hoa viên linh khí, bỗng nhiên giảm nhiều, những cái kia nộ phóng đóa hoa, kiều diễm cỏ cây, đảo mắt liền trở nên ốm đau bệnh tật, mặt ủ mày trao, linh khí lớn mất thần toán tử lại khoát tay, thay đổi một viên cao dai linh thạch. Tiểu hoa viên linh khí cố nhiên còn là kém xa tiết tắp lúc trước, những này hoa cỏ cây cối, cũng là miễn cưỡng có thể giữ vững tinh thần đến. Linh thạch cực phẩm, đối bất luận một vị nào tu sĩ đều có không thể kháng cự tuyệt đại lực hấp dẫn, thần toán tử cũng không nguyện bị người nhớ thương. Không có viên này linh thạch cực phẩm, tiêu phàm thổ ma ngẫu nghĩ muốn tăng lên đến nguyên anh trung kỳ cảnh giới, coi như quá khó. Bởi như vậy, cho dù thần toán tử có thể nhập thân vào thổ ma ngẫu trên thân, cũng không phát huy ra bao nhiêu chiến lực, cơ bản không có cùng Âu Dương Minh Nguyệt, hỗn nguyên thượng nhân bình khởi bình tỏa tư cách. Thậm chí ngay cả tiêu phàm cũng không sánh nổi, quả thật như thế, phải chăng còn muốn cùng Âu Dương Minh Nguyệt bọn người cùng đi tầm bảo, vậy còn muốn hai chuyện đâu? Đại lãnh chúa đã tự mình đến, gì không đi vào một lần. Âu Dương Minh Nguyệt không chậm không nhanh nói, ngữ khí bình tĩnh như trước. Tốt, càng nào đó chính có ý này, vậy liền quấy giày lập tức. Ngoài động liền vang lên tiếng bước chân nặng nề, đơn thuần từ tiếng bước chân này phán đoán, đến khẳng định là một vị hùng cổ củ cổ cự hán. Sự thật cũng là như thế, một lát sau, tiểu hoa viên lối vào chỗ tối sầm lại, tựa hồ ngay cả tia sáng đều bị hoàn toàn che đậy. Một thân ảnh cao lớn xuất hiện ở trước mặt mọi người. Mặc dù là khuất bóng, nhưng mọi người tại chỗ đều thấy nhất thanh nhị sở, đến thật sự là một tên cự hán, thân cao hơn một trượng, bàng khoát eo tròn, một viên đầu trọc bóng loáng sáng bóng toàn thân làm bằng sắt khối cơ thịt, lóng lánh hào quang màu đen, như cùng một đầu đến từ viễn cổ hồng hoang mãnh thú, man hoang khí thức đập vào mặt. Vị này đại lãnh chúa hình tượng, quả thực có chút ngoài dự liệu. Tại tiêu phàm trong suy nghĩ, vẫn cho rằng cái này hắc huyên lãnh chúa là vị nhã nhận nho nhã, thâm trầm đa trí mưu trí chi sĩ. Dạng này tựa hồ cùng trong truyền thuyết hắc huyên lãnh chúa càng thêm ăn khớp, ai ngờ gặp một lần phía dưới, lại là vị oai hùng cự hán, cũng là trong truyền thuyết như cự linh thần. Đại lãnh chúa lớn tiếng dọa người, nhưng Âu Dương Minh Nguyệt bọn người nhưng lại chưa coi nhẹ phía sau hắn hai vị khác. Theo sát đại lãnh chúa về sau, là một tên lục y váy lục mùa hoa thiếu phụ, mặc dù tướng mạo chỉ là bình thường, dáng người lại an na yêu kiều, cực kỳ chọc người. Chỉ bất quá cùng đại lãnh chúa so ra, nàng thực tế quá mức kiều nhỏ, quả thực tựa như cái con rối búp bê để người buồn cười. Nhưng vị này nhìn qua mảnh mai không chịu nổi váy lục thiếu phụ, lại cùng đại lãnh chúa đồng dạng, có nguyên anh hậu kỳ cảnh giới trên thân linh lực ba động mạnh, mảy may cũng không tại đại lãnh chúa phía dưới. Về phần theo sát tại váy lục thiếu phụ về sau vị thứ ba, mọi người ngược lại là đều biết, chính là trước đó không lâu tại hắc uyên lối vào gặp qua một lần áo trắng cuồng ma tây môn ngạo. Lại không biết hắn mắt xuống đến cùng là loại nào thân phận. Bất quá, đã hắn có thể lấy loại phương thức này lộ diệt, dù coi như không phải hắc uyên lãnh chúa bên trong một viên, cũng có được 10 điểm mật thiết liên quan. Hắc uyên chỉ địa loại này nội bộ quan hệ nhân mạch, không phải bọn hắn chỗ quan tâm Âu Dương Đại trưởng lão Hỗn Nguyên thượng nhân Tiêu Đạo Hiếu Bàng khoát eo tròn đại lãnh chúa bước nhanh đến phía trước tại tiểu hoa viên bên ngoài dừng chân lại hai tay ôm quyền cao giọng nói ba vị đại giá quang lâm hắc uyên càng nào đó thẹn vì địa chủ chưa khắc phiến nghinh hổ thẹn hổ thẹn nhìn qua hắn không phải đến lương sư vấn tội ngược lại là đến nói xin lỗi dù coi như đối Tiêu Phạm vị này trẻ tuổi trung kỳ tu sĩ cũng giống vậy khách khí không có chút nào xem nhẹ chi ý. Thái độ tựa hồ rất không tệ, Âu Dương Minh Nguyệt, hỗn nguyên thượng nhân, tiêu phàm bận biểu tức ôm quyền hoàn lễ. Vị này đại lãnh chúa trên thân lộ ra linh lực ba động, cũng còn dừng lại tại nguyên anh hậu kỳ cảnh giới, nhưng người này lại cho người ta một loại dị thường cảm giác nguy hiểm, dù coi như cùng là hậu kỳ đại tu sĩ Âu Dương Minh Nguyệt cùng hỗn nguyên thượng nhân, cũng không thể ngoại lệ. Xem ra người này nếu không phải tu luyện có một loại nào đó đặc biệt công pháp bá đạo, chính là cùng Âu Dương Minh Nguyệt đồng dạng, là hậu kỳ đại tu sĩ bên trong tồn tại hết sức đặc biệt, đã đạt đến ở phía sau kỳ đại tu sĩ đỉnh phong cảnh giới, chỉ thiếu chút nữa, liền có thể đặt chân ngộ linh kỳ. Lập tức đại lãnh chúa khách khí cho ba người dẫn giới. Phái lục thiếu phụ họ Thúy, chính là Hắc Uyên chi địa nhị đương gia. Tây môn huynh đệ cùng mọi người đã gặp mặt, kỳ thật thân phận chân thật của hắn, chính là ta Hắc Uyên tam trưởng lão đại lãnh chúa mỉm cười giới thiệu Tây môn ngạo. Âu Dương Minh Nguyệt lông mày có chút nhau một chút, Thực tế Tây Môn Ngạo tại bên ngoài thanh danh quá ác, nhiều năm trước tới nay rất ít gặp qua dạng này khát máu người. Không nghĩ đến người này lại là Hắc Uyên ba lãnh chúa. Chỉ là không biết, hắn là về sau bị Hắc Uyên mời chào, hay là ngay từ đầu chính là Hắc Uyên lãnh chúa, áo trắng cuồng ma chỉ là hắn tại ngoại giới hóa thân. Từ khi sau khi vào cửa, Tây Môn Ngạo ánh mắt, đa số thời điểm đều là rơi vào Tiêu Phàm trên thân, tựa hồ đối với Tiêu Phàm đặc biệt cảm thấy hứng thú. Nhắc tới cũng không kỳ quái tên này nhìn qua trẻ tuổi phải không tưởng nổi trung kỳ tu sĩ, vậy mà nhanh gọn diệt sát đại danh đỉnh đỉnh quỷ ảnh từ sông thành, không thể không để người đối với hắn lau mắt mà nhìn. Xin thứ cho càng nào đó lắm miệng, không biết ba vị lần này đến đây hắc huyên, đến cùng có gì muốn làm. Giới thiệu xong váy lục thiếu phụ và tây môn ngạo, đại lãnh chúa liền là hỏi, trên mặt mặc dù hay là mang theo mỉm cười, ánh mắt nhưng dần dần trở nên sắc bén. Âu Dương Minh Nguyệt từ tốn nói, đại lãnh chúa, thiếp thân cùng này đến, là vì cùng cố nhân gặp nhau, đối hắc huyên cũng vô mạo phạm chi ý đại lãnh chúa hai mắt khẽ híp một cái khe hở, nói, đại trưởng lão, lời này liền có chút khinh người đi. Ba vị biết rõ hắc huyên quy củ, lại lấy mạnh hiếp yếu, bắt lấy tùng đạo hiếu, cưỡng bức hắn mang mấy vị đến đây hắc huyên. Vừa tới nơi này, lại diệt sát quỷ ảnh tử sông đạo hiếu. Chẳng lẽ cái này còn tính là rất khách khí sao? Âu Dương Minh Nguyệt đáp, thiếp thân cùng đúng là ép buộc tùng đạo hiếu. Bất quá kia cũng là bởi vì Hắc Huyên tình hình rất đặc thù, Tùng đạo hữu kiên trì chỉ có thể tiếp dẫn một người tiến vào nơi đây, chúng ta lúc này mới thoáng dùng chút cưỡng bách thủ đoạn. Đại lãnh chúa cũng biết, chúng ta vẫn chưa thương tới Tùng đạo hữu tính mệnh. Về phần nói đến tiến vào nơi đây phí tổn, liền đại lãnh chúa không đề cập tới, thiếp thân cũng cũng không tính hỗn lại. Hắc Uyên chi địa có cái gì quy tắc, đại lãnh chúa cứ việc minh bạch báo cho, thiếp thân cùng tự nhiên nghiêm túc tuân theo lời nói này phải không kiêu ngạo cũng không hèn mọn. Đại lãnh chúa vẩy một cái ngón tay cái, nói, tốt, đại trưởng lão sảng khoái. Càng nào đó cũng liền người quang minh chính đại không nói chuyện mở ám. Ta liền muốn thỉnh giáo, đại trưởng lão cùng sáu vị đạo hiếu, đỉnh lấy biển cả chiều nguy hiểm, không xa nghìn dặm lại tới đây, đến cùng đến là vì sao? Tuyệt không chỉ là cùng đáp bạn ôn chuyện A, à. có thể thấy được, đại lãnh chúa đã sớm phát giác được lưu tại gian ngoài huệ thiên hào, mang trưởng quỹ cùng thiên diệu tiên tử đám ba người. Ba tên hậu kỳ đại tu sĩ liền ngăn ở người ta cửa nhà. Muốn thần không biết quỷ không hay, cũng xác thực khó có thể. Âu Dương Minh Nguyệt lạnh nhạt nói, đại lãnh chúa, đây là thiếp thân đám người Việt tư, cũng không nhọc đến đại lãnh chúa nhọc lòng đại lãnh chúa cười ha ha một tiếng, nói, đại trưởng lão. Đã mấy vị đến Hắc Uyên chi địa, chỉ sợ còn muốn mời đại trưởng lão thành khẩn một điểm. Mấy vị đạo hữu chắc hẳn vô cùng rõ ràng, không có lệnh bài, là đi không ra nơi này. Càng nào đó cũng cũng không muốn chỉ hoãn mấy vị đạo hữu đại sự nói đến đại sự thời điểm. Đại lãnh chúa đặc biệt nhấn mạnh, tựa hồ đối với Âu Dương Minh Nguyệt bọn người mưu đồ đại sự biết sơ lược Âu Dương Minh Nguyệt song nghi nhân lại nhẹ nói đại lãnh chúa có lời gì nhưng mời nói thẳng tốt kia càng nào đó cũng liền không che giấu mấy vị đạo hiếu phải trăng tại mưu đồ thiên hương ngọc lộ sự tình đại lãnh chúa dung mão nghiêm trầm giọng hỏi thiên hương ngọc lộ cái này bốn chữ vừa mở miệng phái lục thiếu phụ và tây môn ngạo đều kìm lòng không đặng hai mắt khẽ hít một cái trong mắt cực nhanh hiện lên một vòng vẻ tham lam Hỗn Nguyên thượng nhân, thần toán tử thì sắc mặt biến hóa. Duy chỉ có Âu Dương Minh Nguyệt cùng Tiêu Phàm thần sắc như thường, không có chút rung động nào. Đối với Tiêu Phàm mà nói, ở đây phiên tầm bảo hành động bên trong, hắn vốn là bị ép tham dự, kính bồi ghế chót, tính tích cực tự nhiên không cao, những người khác phải chăng biết được mưu đồ của bọn họ, thực tế là Zerior. Coi như thật tìm được thiên hương ngọc lộ, đối mặt với một đám như lang như hổ đại tu sĩ, hắn hơn phân nửa cũng không có cơ hội gì nhúng chàm. Đến lúc đó, hắn việc khẩn cấp trước mắt chỉ sợ sẽ là như thế nào đào mệnh thiên hương ngọc lộ vừa đến tay hắn giá trị lợi dụng liền triệt để không có âu dương minh nguyệt tùy thời đều có thể trở mặt cùng hắn tính nợ cũ đại lãnh chúa có gì chỉ giáo a à? âu dương minh nguyệt ngữ khí vẫn bình tĩnh hoàn toàn nhìn không ra trong nội tâm nàng ý tưởng chân thật đến cùng như thế nào đại lãnh chúa cùng váy lục thiếu phụ tây môn ngạo liếc nhau lập tức nói rất đơn giản hành động lần này chúng ta cũng muốn tham gia không có khả năng âu dương minh nguyệt chưa mở miệng hỗn nguyên thượng nhân liền quả quyết cự tuyệt. Âu Dương Minh Nguyệt lúc trước tìm hắn thương nghị tầm bảo công việc thời điểm, vẫn chưa nói qua còn có những người khác tham gia, về sau Huệ Thiên Hào cùng mang Thành Long bỗng nhiên gia nhập, hỗn nguyên thượng nhân đã có chút không vui, bây giờ lại thêm hắc nguyên ba vị lãnh chúa, hắn liền triệt để biến thành thế đơn lực cô, thậm chí còn không bằng tiêu phàm. Tiêu phàm tốt xấu còn có cái nguyên anh hậu kỳ lão bà có thể tương hỗ chi Việt, nghe Âu Dương Minh Nguyệt nói, nữ nhân kia đối tiêu phàm tốt có phải hay không, vì tăng lên tiêu phàm cảnh giới, thậm chí không tiếc tự tổn bản mệnh chân nguyên. Thời khắc mấu chốt, thiên diệu tiên tử vì tiêu phàm, tuyệt đối khả năng cùng bất luận kẻ nào liều mạng. Nếu như đại lãnh chúa ba người gia nhập, ba vị này đều là đặt chân hậu kỳ cảnh giới nhiều năm đại tu sĩ, thực lực mạnh, mảy may cũng không tại Âu Dương Minh Nguyệt Huệ Thiên Hào mang thành long chi hạ. Hỗn Nguyên thượng nhân lại là một người cô đơn, tự nhiên lập tức liền cảm nhận được bản thân uy hiếp. Đại lãnh chúa nhìn hắn một cái, nhíu mày nói, "Thượng nhân càng nào đó không phải tại cùng các ngươi thương nghị. Các vị đạo hữu muốn rời khỏi Hắc Nguyên, đây chính là càng nào đó điều kiện. Lựa chọn như thế nào, từ ba vị đạo hữu mình quyết định. Càng nào đó có là kiên nhẫn chờ Hỗn Nguyên thượng nhân sắc mặt nháy mắt âm trầm xuống, nhìn Âu Dương Minh Nguyệt một chút, nén giận không nói. Tại Nhạc Tây địa khu, Hỗn Nguyên thượng nhân danh xưng tu chân giới đệ nhất nhân, đó là chân chính cao cao tại thượng, uy phong lẫm liệt, cho tới bây giờ cũng không có người có can đảm uy hiếp hắn. Bây giờ ở đây, lại thủ cái này uất khí quả thực ngay cả phổi đều muốn tức biên chỉ bất quá dưới mắt quyền chủ động lại là tại đại lãnh chúa trong tay hắn lại tức giận cũng vô sự vô bổ Âu Dương Minh Nguyệt nhìn qua đại lãnh chúa chậm rãi nói đại lãnh chúa chúng ta đúng là tìm kiếm thiên hương ngọc lộ nhưng không dối gạt ba vị nói trước mắt trong tay chúng ta nắm giữ manh mối cũng phi thường có hạn cái này mới không tiếc mạo hiểm tiến vào hắc nguyên mời thần toán tử đáp bạn cùng một chỗ tham dự việc manh mối không đủ lấy bói toán chi thuật để đền bù cũng là vẫn có thể xem là một cái phương pháp tốt lần này mở miệng, lại là một mực đi theo đại lãnh chúa bên người, không rên một tiếng váy lục thiếu phụ thúy phu nhân. Ánh mắt mọi người đều đồng loạt rơi trên thân nàng, váy lục thiếu phụ ánh mắt lại tại Âu Dương Minh Nguyệt, hỗn nguyên thượng nhân, thần toán tử cùng tiêu phàm trên mặt một quét qua qua, không chậm không nhanh nói, ngũ hành thần toán. Thủy hỏa thổ kim đều tề tựu, không biết đây là trùng hợp, hay là đại trưởng lão cố ý gây nên. Âu Dương Minh Nguyệt con người bỗng nhiên còn lại một cái, hai đạo sắc bén vô so ánh mắt chăm chú vào thúy phu người trên mặt theo chủ tu công pháp mà nói tiêu phàm chủ tu dày thổ thuộc tính hạo nhiên chính khí hỗn nguyên thượng nhân hỗn nguyên công thì là duệ kim thuộc tính thần toán tử ứng linh trạch phía bắc phương hắc long thần làm tên chính là chính cống thủy thuộc tính thần thông về phần âu dương minh nguyệt bản nhân chính là trời sinh lôi linh chi thể nếu không phải như thế nàng thân là thân nữ nhi lại sao có thể đem trí cương trí dương hạo dương thần lui tu luyện tới cảnh giới đại thành bất quá âu dương minh nguyệt lấy thuần hỏa thuộc tính hạo dương chim vì tòa kỵ tự nhiên cũng tinh thông hỏa thuộc tính công pháp trong bất chi bất giác ngũ hành thần toán tề tựu bốn vị thần toán tử bỗng nhiên nói thúy phu nhân không phải là đông phương ất một thần tính truyền nhân phái lục thiếu phụ khẽ khom người thấp giọng nói không dám nhận một lời chưa tất phái lục thiếu phụ bàn tay phải chậm rãi mở ra một gốc kiều nộn mầm non tại nàng trắng noãn trong lòng bàn tay sinh trưởng mà ra trong nháy mắt mầm non liền trưởng thành một cây nhỏ, đón gió phấp phới. Sau một lát, cây nhỏ lại trưởng thành đại thụ, tán cây cao tới mấy chục trượng, cao vút như cái, bao trùm khắp nơi. Đây hết thảy, mặc dù đều chỉ tại nàng tiêm tiêm tố thủ trong khống chế, cho người cảm giác, lại là nguyên một phiến nguyên thủy rừng cây xuất hiện ở trước mắt, nồng đậm viễn cổ man hoang khí tức chạm mặt tới. Một thuộc tính linh khí tinh thuần, không cùng luân so. Đông phương thất long biển, mê gu núi, thần toán từ hai mắt nhíu lại, trên mặt lộ ra cực kỳ vẻ giật mình. Muốn để hắn dạng này gần đất xa trời lão gia hỏa cũng lộ ra vẻ mặt như vậy, quả thực không dễ dàng. Âu Dương Minh Nguyệt cùng Hỗn nguyên thượng nhân cũng là sắc mặt biến hóa. Thân là đại thuật sư, bọn hắn tự nhiên nghe nói qua đông phương thất long biển mê gu núi đại danh đỉnh đỉnh. Trong truyền thuyết, kia là đông phương ất mộc thần tính toán nơi phát nguyên, chỉ ở minh mông vô bờ, hư vô mờ mịt thất long biển sâu chỗ, có rất ít người gặp qua mê gu núi chân diện mục. Đáp bạn hảo nhãn lực chớ không phải đạo hiếu đã từng đi qua mê gu núi. Phái lục thiếu phụ khóe miệng hiện lên mỉm cười, hỏi. Thần toán tử nhẹ nhàng lắc đầu, nói, nhiều năm trước tới nay, tại hạ mặc dù rất muốn đi mê gu núi nhìn xem, đáng tiếc vẫn luôn không có dạng này cơ hội. Không nghĩ tới phu nhân xuất thân từ thất long biển, lại không biết mê gu đại tiên cùng phu nhân xưng hô như thế nào. Phái lục thiếu phụ lại lại khom người một chút, nói, không dám nhận đại tiên danh xưng. Mê Gu lão nhân chính là thiếp thân tiên tổ mọi người lại nhẹ khẽ hít một cái khí. Mê Gu đại tiên, đây là nhiều năm trước vang danh thiên hạ thuật tính đại sư. Tại tu chân giới, có thể được đến đại tiên tôn sưng, tuyệt đối không thể coi thường. Đây cũng không phải là vô tri ngu dân gia phong, mà là đạt được không ít tu sĩ cấp cao công nhận. Có thể ngưng kết kim đan thậm chí đặt chân nguyên anh cảnh giới tu sĩ cấp cao, ai không phải 10 ngàn có một việt thế thiên tài. Nó cơ chí không cần phải nhiều lời, giả thân giả quỷ người, nhưng không chiếm được dạng này tôn sùng. Vị này Thúy Phu Nhân, thẳng nếu thật là mê gu đại tiên ruột thịt hậu nhân, có lẽ coi là thật tinh thông ất một thần tính cũng cũng chưa biết. Cứ như vậy, ngũ hành thần toán liền tề tựu, quả thật như thế, đối với bọn hắn lần này tầm bảo hành trình, xác thực rất có ích lợi. Thậm chí ngay cả hốn nguyên thượng nhân trong mắt đều hiện lên một vòng trần chờ vẻ do dự, tựa hồ ngay tại một lần nữa cân nhắc mình quyết định ban đầu có chính xác không. Âu Dương Minh Nguyệt chậm rãi hỏi, ba vị đạo hữu nếu là cùng chúng ta cùng một chỗ hành động, cái này hắc huyên chi địa các loại sự vụ, nhưng lại giao cho người nào quản lý. Đại lãnh chúa liền cười, cái này lại không nhọc đại trưởng lão hao tâm tổn trí, càng nào đó từ có sắp xếp Âu Dương Minh Nguyệt gật gật đầu, nói, như thế, thiếp thân đã nói trước, đã tất cả mọi người là vì tìm kiếm kia trong cõi u minh một tia cơ duyên, lần này hành động, liền nhất định phải lấy thiếp thân làm chủ. Như đụng phải nghi nan không quyết, chư vị cũng cần theo thiếp thân chi ngôn làm việc, vô luận hỏa phúc, không được đổi ý. Không biết ba vị đạo hữu đối này có gì dị nghị không? Không có có dị nghị đại lãnh chúa cực kỳ dứt khoát. Quyền chuyên một, vốn nên như vậy cần biết lần này tầm bảo đoàn đội hình thực tế xa hoa, chọn vẹn chín tên đại tu sĩ, trong đó còn có Âu Dương Minh Nguyệt, hỗn nguyên thượng nhân, đại lãnh chúa dạng này dù coi như tại đại tu sĩ quần thể bên trong cũng có thể xương vô địch siêu cấp như nhân, chỉ có tiêu phàm lấy chỉ là trung kỳ tu vi kèm ở ký đuôi. Nếu là không định ra quy củ, không phụng một người vì thủ, gặp được vấn đề gì liền vào xem lấy tranh luận cãi nhau, còn tìm cái gì bảo. Tầm bảo đoàn tại Hắc Nguyên Chi Địa, một đợi chính là hai tháng. Trong hai tháng này, tiêu phàm là bận rộn nhất, hắn có rất nhiều sự tình muốn làm. Chuyện thứ nhất, chính là cho thổ ma ngẫu thăng cấp. Trừ Âu Dương Minh Nguyệt lấy ra thổ nguyên tinh cùng hỗn nguyên thượng nhân quyên ra vô cấu tịnh thổ, đại lãnh chúa cũng quyên ra một khối lớn cực phẩm thổ thuộc tính vật liệu. Biết được tiêu phàm kế hoạch về sau, đại lãnh chúa ngược lại là có chút đồng ý đã quyết định muốn cùng đi tìm kiếm Thiên Hương Ngọc Lộ, vậy sẽ phải cực khả năng tăng lên quần thể bên trong mỗi người năng lực tự vệ. Nhất là ngũ hành thần toán, thiếu một người cũng có thể để lần này tầm bảo hành động sắp thành lại bại, kia không khỏi liền đều có thể tiếc. Tu vi đến đại lãnh chúa dạng này cảnh giới, cho dù ai cũng sẽ không là tiểu bên trong tên hẹp hòi. Thiên Diệu Tiên Tử cho Tiêu Phàm trợ thủ, đối với Tiêu Phàm đem thổ ma ngẫu cho thuê cho thần toán tử sử dụng, Thiên Diệu Tiên Tử ngược lại là không có ý kiến gì. Chỉ ít tại toàn bộ tầm bảo quá trình bên trong, thần toán tử đều sẽ thành tiêu phàm đáng tin minh hữu. Mặc dù nói, tiêu phàm lưu tại thổ ma ngẫu thể nội chỉ là một cỗ thần niệm chi lực, cùng thần toán tử toàn bộ nguyên thần chi lực, hoàn toàn không có chút nào khả năng so sánh. Nhưng thần toán tử muốn thật khống chế toàn bộ thổ ma ngẫu, hay là khó khăn trùng điệp. Trừ phi hắn thật nghĩ từ nay về sau liền lấy thổ ma ngẫu thân thể vì nhà, nếu không, liền tất nhiên muốn cùng tiêu phàm phối hợp lẫn nhau ma ngẫu loại vật này nhìn qua là tử vật lại cùng khôi lỗi thú rất là khác biệt khôi lỗi thú là hoàn toàn không cần thần niệm chi lực khống chế chỉ cần có đầy đủ linh thạch cung ứng liền muốn thúc đẩy đối địch tương đối mà nói khôi lỗi thủ đoạn công kích đều phi thường đơn một dù coi như cấp bậc đi lên cùng cùng giai nhân loại tu sĩ hoặc là yêu thú tương đối mà nói chân thực sức chiến đấu y nguyên tranh lệch rất xa nhưng ma ngẫu không giống ma ngẫu là có hồn phách mặc dù bị rút đi một hồn hai phách tàn khuyết không đầy đủ lại thật sự có hồn phách ma ngẫu cứ việc rất khó có mình độc lập tư duy nhưng có thể tiếp thu đến tự chủ người mệnh lệnh làm ra so khôi lỗi phức tạp được nhiều hành động bất kể là ai nguyên thần muốn cướp đoạt ma ngẫu quyền khống chế liền có rất nhiều nguy hiểm sẽ bị ma ngẫu phản chế từ đây không thể không đem nguyên thần sống nhờ tại ma ngẫu bên trong vĩnh viễn không cách nào lại trở lại nhục thân của mình bên trong đi mà lại theo thời gian trôi qua nguyên thần cũng sẽ dần dần trở nên không trọn vẹn cuối cùng hoàn toàn bị ma ngẫu đồng hóa, biến thành cái xác không hồn. Dạng này phong hiểm, thần toán tử chắc chắn sẽ không đi bốc lên. Kia so tỏa hóa vẫn là còn muốn thảm, những người khác tự nhiên cũng có thể nhìn thấy tầng này. Bất quá Âu Dương Minh Nguyệt cùng đại lãnh chúa đều không phải rất quan tâm. Dù coi như thổ ma ngẫu thăng cấp về sau, cũng bất quá có nguyên anh trung kỳ cảnh giới, thiên diệu tiên tử tu vi không lớn bằng lúc trước, có thể nói là đại tu sĩ bên trong yếu nhất một vị nàng cùng tiêu phàm lại thêm thần toán tử sống nhờ thổ ma ngẫu cũng không thế nào thả tại cái khác hai cái tiểu đoàn thể trong mắt hỗn nguyên thượng nhân một người cô đơn nhưng danh xưng nhạc tây địa khu đại tu sĩ thứ nhất từ cũng có khó lường thủ đoạn thần thông có thiên diệu tiên tử tương trợ đem thổ ma ngẫu thăng cấp rất thuận lợi thăng cấp về sau thổ ma ngẫu khí tức càng thêm cường đại thậm chí ngay cả bên ngoài đồng hồ đều trở nên cùng người sống càng ngày càng rất sống Thô thô xem xét, thật đúng là rất khó lập tức liền phân biệt ra được. Sau đó, tiêu phàm liền bắt đầu điều phối dược dịch. Loại này có thể bảo trì nhục thân bất hủ, 350 năm bên trong đều sức sống tràn trề dược dịch, đối với cái khác lang chung mà nói. Có lẽ chỉ là một loại nào đó thần thoại truyền thuyết, tại tiêu phàm cũng không coi là bao nhiêu khó khăn. Có nam cực tiên ông Linh dược vườn nơi tay, tiêu phàm hoa hơn một tháng thời gian, rốt cục đem loại nước thuốc này điều phối hoàn tất. Tại Thiên Diệu Tiên Tử cùng Tiêu Phàm bảo vệ phía dưới, thần toán tử nguyên thần xuất khiếu, tiến vào thổ ma ngẫu thể nội, cởi ra thân thể, liền bị Tiêu Phàm bảo tồn tiến vào kia thần kỳ trong nước thuốc, sau đó lại tăng thêm một tầng lại một tầng phong ấn, bảo đảm không có chút nào sơ hở, lúc này mới thu tiến vào chữ vật vòng tay bên trong. Thần toán tử nguyên thần vừa tiến vào thổ ma ngẫu thể nội, lập tức liền phát hiện, cỗ này thổ ma ngẫu bị Tiêu Phàm bám vào cực mạnh thần niệm chi lực, dù coi như lấy hắn nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ cường đại nguyên thần cũng không thể tại thoáng qua ở giữa liền đem cái này thần niệm chi lực bôi giết sạch. Thần toán tử muốn thần không biết quỷ không hay cướp đoạt thổ ma ngẫu quyền khống chế, độ khó cực lớn. tại tiêu phàm trong mắt nhìn thấy nhưng lại khác biệt. bị thần toán tử phụ thể thổ ma ngẫu bỗng nhiên lộ ra một cố cường đại tuyệt luân khí tức nguy hiểm, vượt xa thổ ma ngẫu bản thân có nguyên anh trung kỳ linh áp đuổi sát hậu kỳ đại tu sĩ. dù coi như còn không thể cùng thời kỳ toàn thịnh thần toán tử đánh đồng, liệu tất khác cũng cực kỳ có hạn đáp bạn cảm thấy thế nào nhưng có vấn đề gì a à? mặc dù đối thủ ma ngẫu rất có lòng tin tiêu phàm hay là mỉm cười hỏi một câu thần toán tử nhẹ hư một tiếng nói vấn đề ngược lại là không có chỉ bất quá đạo hữu cái này tiện nghi chiếm được thật không tiểu nếu như không là đụng phải cái này việc sự tình cái này thổ ma ngẫu lại làm sao có thể dễ dàng như thế liền thăng cấp coi như tại danh xưng vu linh thuật thiên hạ thứ nhất nguyên linh giáo nguyên anh trung kỳ trở lên ma ngẫu đó cũng là cực kỳ hiếm thấy luyện chế không khó thực tế là thu thập vật liệu quá khó khăn. Lần này, nếu không có thần toán tử viên kia thổ thuộc tính linh thạch cực phẩm, cho dù có thổ nguyên tinh, vô cấu tịnh thổ dạng này cực phẩm vật liệu, thổ ma ngẫu cũng chưa chắc thấy có thể lại một lần nữa tiến dai. Vì viên này linh thạch cực phẩm, thần toán tử năm đó thậm chí không tiếc cùng đã đặt chân ngộ linh kỳ đại giáo tôn trở mặt, kết quả tại Hắc nguyên đau khổ chịu số trăm năm về sau, kém chút liền vô thanh vô tức chết giả tại đáy biển này chỗ sâu hoang vu chi địa. Cuối cùng viên này linh thạch cực phẩm, lại bị tan tiến vào tiêu phàm thổ ma ngẫu thể nội. Viên này linh thạch cực phẩm, không chỉ có riêng là để thổ ma ngẫu thuận lợi tiến dai, về sau nếu như cùng người giao thủ, thổ ma ngẫu chỗ có thể phát huy ra đến uy lực, đem so cái khác cùng dai ma ngẫu muốn càng thêm cường đại. Linh thạch cực phẩm một lần tính năng đủ vì ma ngẫu cung cấp linh lực, tuyệt không phải cao dai linh thạch có thể so. Năm đó đại giáo tôn nhất định phải cướp đoạt viên này linh thạch cực phẩm, chỉ sợ cũng cùng ma ngẫu luyện chế có quan hệ. Muốn luyện chế cực cao đẳng cấp ma ngẫu, linh lực dồi dào nhất linh thạch cực phẩm, tự nhiên là nhân tuyển tốt nhất. Lần này luyện chế lại một lần thổ ma ngẫu, trừ tan đi vào viên kia linh thạch cực phẩm, tiêu phàm còn tan tiến vào hai viên cao dai linh thạch, có thể nói hạ đủ tiền vốn. Thổ ma ngẫu không có tiến dai trước đó, căn bản không có khả năng đủ một lần tính luyện hóa nhiều linh thạch như vậy, đem nhiều như vậy linh lực chứa đựng tại thể nội dự bị. Đối thần toán tử trong lòng không bỏ chi ý, tiêu phàm ngược lại là rất lý giải, cười cười, nói, cùng thiên hương ngọc lộ tương đối mà nói, tại hạ chiếm điểm này món lời nhỏ, tính được cái gì? Thần toán tử lại hư một tiếng, nói, ngươi cho rằng thiên hương ngọc lộ là cái gì? Nói tìm liền có thể tìm được, như thế nghịch thiên chi vật, coi như tìm được, chỉ sợ cũng cực ít cực ít một chút xíu, có đủ hay không một người dùng còn phải hai chuyện. Mười người phân, hư, vậy đạo hữu vì sao còn phải đáp ứng cùng một chỗ hành động? Tiêu phàm bất động thanh sắc hỏi ngược lại, ngươi cho rằng Âu Dương Minh Nguyệt biết rõ tìm tới thiên hương ngọc lộ, Số lượng cũng sẽ không quá nhiều, vì sao còn muốn mời nhiều như vậy giúp đỡ cùng một chỗ hành động. Mọi người chỗ theo đuổi, bất quá chỉ là kia trong cõi u minh một tia thiên ý. Đến lúc đó, chưa chắc người mạnh nhất, tu vi cao nhất người liền có thể cười đến cuối cùng. Cái này có thể cười đến cuối cùng người, có lẽ là ngươi, có lẽ là ta, ai lại có thể nói rõ được sở. Thần toán tử ngạo nghễ nói, mọi loại đều từ phía trên định, nửa điểm không do người ý. Tiêu Phàm mỉm cười, không nói thêm gì nữa. Đừng bảo là thần toán tử, ngay tại nội tâm của hắn chỗ sâu, không phải là không tồn ảo tưởng như vậy. Cái này trong cõi u minh một tia thiên ý, cuối cùng chiếu cố tại ai, hiện tại thật đúng là khó mà nói. Có lẽ tất cả mọi người chỉ là toi công bận rộn một trận. Trừ tiêu phàm, hai tháng này ở giữa rất bận rộn còn có một người, dĩ nhiên chính là Hoàng Đường. Tại một chỗ khác mật thất, Hoàng Đường cùng Hắc Lân cùng một chỗ, một lần nữa lại đem vảy rồng giáp luyện chế một lần. Lần này, lại là đem mắt đỏ cánh cá mập vật liệu thêm vào. Mắt đỏ cánh cá mập cũng là trong biển yêu thú, cùng luyện chế vảy rồng giáp vật liệu đồng nguyên, sẽ không khiến cho vảy rồng giáp bài xích, càng sẽ không suy yếu giáp trụ uy lực. Mắt đỏ cánh cá mập kia lẩn tránh pháp thuật công kích cường đại thiên phú, đối với một kiện giáp trụ đến nói, tự nhiên cực kỳ chân quý. Luyện chế lại một lần vảy rồng giáp bên ngoài, Hoàng Đường còn vì chính mình cùng Hắc Lân luyện chế của mình một mặt hộ thể tấm thuẫn, cũng là lấy mắt đỏ cánh cá mập vây ngực chế tạo thành một lần kia tiêu phàm đại khai sát giới, tế lên vảy rồng kiếm trận, diệt sát mắt đỏ cánh cá mập coi là thật không phải số ít, vật liệu 10 điểm sung túc. Hai tháng về sau, tầm bảo đoàn một nhóm 10 người, người, tại Hắc Uyên chỗ sâu một chỗ trong động phủ tề tựu. Chỗ này động phủ, vẫn như cũ còn tại Hắc Uyên phạm vi bên trong, xâm nhập Bắc Minh biển cả mấy ngàn trượng đáy biển, lại cùng bên ngoài kia màu xám đen hoàn toàn tĩnh mịch bộ dáng khác hẳn hoàn toàn, cảnh xuân tươi đẹp, phồn hoa như gấm, địa mạch linh khí cực kỳ nồng đậm, mặc dù còn không thể cùng thần toán từ lúc trước động phủ tướng so, so sánh với tại bọn hắn trên đất bằng động phủ, lại cũng không kém bao nhiêu. Không hề nghi ngờ, đại lãnh chúa vì thế di thực một chỗ linh nhãn, lúc này mới có như thế nồng đậm địa mạch linh khí tràn ngập trong đó. Bất quá tiêu phàm chú ý lại không phải cái này, để hắn giật mình là, động phủ này vậy mà cũng là một không gian riêng biệt, cùng hắc huyên chi địa kỳ thật cũng không phải là cùng nhau. Mà là trải qua đặc biệt luyện chế về sau, khảm nạm tại hắc huyên chi địa một góc đã cùng hắc uyên hòa làm một thể, lại tương đối độc lập. Nhưng cảm nhận được không gian áp lực, lại cùng hắc uyên chi địa là đồng dạng. Loại tình hình này, giống như là trong phi thuyền vũ trụ khoang cứu thương, lúc cần thiết, chỗ này không gian độc lập có thể tùy thời cùng hắc uyên chi địa tách rời. Như thế thần hồ kỳ ký, dù coi như là tinh nhiên không gian thần thông không thiếu niên tiêu phàm, cũng cảm thấy khâm phục, nhận không nhỏ dẫn dắt. Mắt thấy Tiêu Phàm thỉnh thoảng đánh giá động phủ bốn phía, tự mình bồi cùng bọn hắn tiến vào nơi đây váy lục thiếu phụ thúy phu nhân mỉm cười hỏi thế nào tiêu đạo hữu đối không gian chi đạo cũng người điểm tinh thông a à? tiêu phàm khom người một chút nói chỉ là hơi có đọc lướt qua mà thôi tinh thông không dám nhận thúy phu nhân nhẹ nhàng cười một tiếng tha có thâm ý nhìn hắn một cái nói tiêu đạo hữu không khỏi quá khiêm tốn có thể phát hiện cái này song trọng không gian bí mật đạo hữu tại không gian chi đạo bên trên tạo nghệ coi là thật vượt qua thiếp thân ngoài ý liệu đâu chỉ là hơi có đọc lướt qua mà thôi Âu Dương Đại trưởng lão mời Đạo hữu gia nhập, quả nhiên là lớn có đạo lý Tiêu Phàm cười cười, cũng không cãi lại. Cùng đám này siêu cấp nhiêu nhân cùng một chỗ, Quá Trương Dương cố nhiên là từ tìm phiền toái, nhưng quá vô danh khiêm tốn, nhưng cũng không khỏi bị khinh thường. Không gian độc lập một cái trong mật thất, Hỗn Nguyên thượng nhân, Thúy phu nhân, Thổ Ma Ngẫu, Âu Dương Minh Nguyệt, Tiêu Phàm dựa theo kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành phương vị, hoặc ngồi hoặc đứng. Đại lãnh chúa bọn người thì đứng tại mật thất một bên mỗi người đều bình thức tĩnh khí, không kêu một tiếng. Đây là hai tháng qua, ngũ hành thần toán lần đầu hội tụ vào một chỗ. Bước kế tiếp nên như thế nào hành động, còn phải nhìn ngũ hành thần toán bói toán thôi diễn kết quả. Bây giờ hội tụ tại cái này tiểu tiểu trong mật thất, mặc dù không thể xưng là Nam Châu đại lục mạnh nhất chiến lực, lại nhất định là Nam Châu đại lục cao minh nhất thuật tính đại sư, trừ tiêu phàm bên ngoài, mỗi một vị đều nổi tiếng lâu đời. Mà vô cực môn bói toán mệnh lý chi thuật, càng là nổi tiếng thiên hạ, không chút nào tại hạo nhiên chính khí hiển hách thanh danh phía dưới. Âu Dương Minh Nguyệt vẫn như cú khoanh chân ngồi ngay ngắn, tay trái bấm quyết, trong tay phải nắm lấy hai mảnh trắng noãn trúc quẻ, miệng lẩm bẩm, gương mặt xinh đẹp bên trên bảo quang lưu truyền, một cỗ nhàn nhạt, nhạt uy áp chi khí thấu thể mà ra, tại nàng quanh người hình thành một cái kết giới. Cỗ uy áp này chi khí cũng không bá đạo, lại làm cho phía sau vây xem năm vị đại tu sĩ cũng hơi nhíu mày. Sau một lát, Âu Dương Minh Nguyệt nhẹ nhàng đem trúc quẻ ném xuống hỗn nguyên thượng nhân hay là chân đạp thất tinh phương vị, khẽ vuốt sâu dài, chậm rãi dạo bước, tay trái chắp sau lưng, ngón cái nhanh chóng tại ngón trỏ ngón giữa ngón áp út đốt ngón tay bên trên qua lại di động, ngẫu nhiên cũng ngẩng đầu nhìn một chút, lại không người nào biết hắn đến cùng đang nhìn cái gì đồ vật, có lẽ căn bản hắn liền cái gì đều không nhìn, chỉ là như vậy một cái theo thói quen động tác mà thôi. Không lâu, hỗn nguyên thượng nhân đỉnh đầu liền dâng lên từng sợi xương mù màu trắng. Tiêu phàm đầu ngồi ở trung ương mậu thổ chi vị, lấy ra 50 đầu thái hạo thần thi. Phái lục thiếu phụ thúy phu nhân cổ tay trắng lật một cái, tinh xảo tuyết trắng trong lòng bàn tay, cây kia xanh biếc cây giống lần nữa hiển hiện, đón gió lớn lên, rất nhanh liền hóa thân thành một gốc cây khổng lồ hoa thụ. Đem thúy phu nhân toàn bộ bao phủ trong đó, cánh hoa rơi xuống như mưa, thúy phu nhân thân ảnh, dần dần trở nên bắt đầu mơ hồ, như ẩn như hiện. Một cỗ tinh thuần ất mộc linh khí, không ngừng hướng bốn phía khuếch tán mà đi. Nhưng chân chính làm người ta chú ý nhất, tự nhiên hay là thần toán tử phụ thể thổ ma ngẫu. Thổ ma ngẫu bên ngoài đồng hồ dù nhưng đã trở nên càng tiếp cận nhân loại bình thường, nhưng cuối cùng vẫn là một bộ ma ngẫu, cùng bốn vị khác tiên phong đạo cốt cao nhân đắc đạo bộ dáng, khác biệt quá nhiều, hoàn toàn không hài hòa. Hết lần này tới lần khác cái này ma ngẫu thổ hoàng sắc làn ra phía trên, thế mà nhộn nhạo lên từng vòng từng vòng sóng nước, thậm chí còn vang lên ảo ảo tiếng nước chảy. Thổ ma ngẫu thô to trong lòng bàn tay, có hào quang màu vàng lóe lên, nhìn kỹ lại, lại là ba cái vàng cam cam đồng tiền loại này đồng tiền tại tu chân giới là khẳng định không dùng được chỉ có phàm tục thế giới mới có bây giờ lại xuất hiện tại thổ ma ngẫu trong tay năm vị bói toán đại sự đồng thời xuất thủ tiểu tiểu trong mật thất lại yên tĩnh dị thường cũng không có gây nên thiên địa nguyên khí phẫn nộ cùng trước đây bói toán thời điểm thiên địa nguyên khí lăn lộn phun trào kịch liệt tràng cảnh hoàn toàn khác biệt tinh tế tưởng tượng hẳn là cũng cùng nơi đây cường đại không gian cấm chế có quan hệ ước chừng một canh giờ trôi qua, Âu Dương Minh Nguyệt nhẹ nhàng đem hai mảnh trúc quẻ thu vào, thể nội lộ ra uy áp chi khí cũng hoàn toàn thu liếm, hai mắt khép hờ, trên mặt lộ ra một tia thần sắc cổ quái. Tựa hồ bói toán kết quả, làm nàng có chút ngoài ý muốn. Phương Bắc, thật lâu, Âu Dương Minh Nguyệt miệng bên trong mới nhẹ nhàng phun ra dạng này hai chữ. Tại Kim Châu Thành, ba người bọn hắn lần thứ nhất bói toán thời điểm, Âu Dương Minh Nguyệt cho ra kết quả cũng là phương Bắc, ai biết được cái này cực Bắc chi địa, đều đã xâm nhập Bắc Minh Biển cả không biết mấy triệu bên trong, quẻ tượng nhắc nhở, vẫn như cũ là chỉ hướng phương Bắc. Hỗn nguyên thượng nhân giờ phút này cũng dừng bước, vừa nghe đến Âu Dương Minh Nguyệt miệng bên trong nói ra hai chữ này, cũng không khỏi sững sờ, thần sắc trên mặt đồng dạng cực kỳ cổ quái, chốc lát, mới cười khổ một tiếng, nói, hay là lũ lụt. Thế mà cũng cùng hắn tại Kim Châu Thành lần kia bói toán kết quả giống nhau như đúc. Tiêu phàm còn tại lên quẻ, 49 mai thái hạo thần thi tại hai tay của hắn ở giữa, nhiều lần giao thế, đổi tới đổi lui. Quẻ tượng còn không hoàn toàn, sập dần tại thổ ma ngẫu màu vàng làn da mặt ngoài kia từng vòng từng vòng óng ánh gợn sóng, cũng dần dần trở thành nhạt, thổ ma ngẫu thân hình hiển hiện ra, to lớn trong lòng bàn tay, ba cái nho nhỏ đồng tiền thành bất quy tắc phẩm hình chữ sắp xếp. Kỳ quái, có sát phạt chi khí, lập tức, thổ ma ngẫu há mồm nói, thanh âm ong ong, cực kỳ ngột ngạt. Cùng thổ ma ngẫu cùng một chỗ lâu như vậy, đây là tiêu phàm lần đầu nghe tới thổ ma ngẫu mở miệng nói chuyện, có thể khẳng định, đây là thổ ma ngẫu thanh âm, cùng hắn lúc trước nghe được thần toán tử thanh âm hoàn toàn khác biệt. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, cũng không biết dạng này quẻ tượng gợi ý, đến cùng chỉ hướng phương nào. Lại qua một chén trà quang cảnh. Thúy phu nhân bên kia tán phát tinh thuần một linh khí cũng một chút xíu thu liễm trở về, biển hoa cũng biến thành mỏng manh, Thúy phu nhân thân hình, dần dần nổi lên, mọi người thấy rõ ràng, váy lục thiếu phụ trơn bóng trên chán, sớm đã che kín mồ hôi mịn, thậm chí ngay cả khí thức đều thoảng qua yếu một phân đủ thấy lần này bói toán hao phí tinh lực rất nhiều thúy phu nhân thở phào một hơi hai mắt mở ra nhẹ nói vòng đi vòng lại mọi người lần nữa hai mặt nhìn nhau càng không rõ ràng cho nên dạng này quẻ tượng chỉ dẫn thật đúng là huyễn hoặc khó hiểu a à. lúc này chỉ có tiêu phàm còn tại thôi diễn tất cả ánh mắt đều tụ tập trên mặt của hắn tiêu phàm không chậm không nhanh tiếp tục loay hoay trong tay thi cỏ sốt cục cuối cùng một hào bói toán ra nhìn qua cái kia quẻ tượng Âu Dương Minh Nguyệt cùng Hỗn Nguyên Thượng Nhân liếc nhau lần nữa hiện ra nét mặt cổ quái càn bên trên càn lên quẻ càn thế mà cùng ban đầu ở Kim Châu thành bói toán thời điểm đạt được quẻ tượng kết quả giống nhau như đúc ba người bọn hắn đều chiếm được đồng dạng quẻ tượng gợi ý chẳng lẽ lúc trước Âu Dương Minh Nguyệt đối quẻ tượng cuối cùng thôi diễn là sai lầm quẻ tượng cũng không phải là chỉ dẫn bọn hắn đến đây Hắc Huyên Chi Địa tìm kiếm Thần Toán Tử mà là có ám chỉ gì khác nhưng mà quả thật như thế, vậy cái này giống nhau như đúc quẻ tượng, lại nên như thế nào lý giải? đến cùng có gì chỉ dẫn? cùng thúy phu nhân cùng thần toán tử cho ra quẻ tượng, thì sao hòa làm một thể để giải thích? sở dĩ tập hợp đủ ngũ hành thần toán, vì chính là bói toán kết quả càng thêm tinh chuẩn, đạt được càng thêm chính xác chỉ dẫn. bây giờ tựa hồ ngược lại làm cho người càng thêm hồ đồ. địa đồ cũng chỉ có nửa bức, nếu như quẻ tướng kết quả hay là không có đầu mối lời nói, vậy cái này tầm bảo hành động bước kế tiếp căn bản liền không có cách nào triển khai. Tiêu Phàm xong mi nhíu chặt, nhìn chằm chằm cái kia quẻ càn, thật lâu mới nhẹ nói, "Thượng cửu, kháng long hữu hối." Huệ Thiên Hào thực tế nhịn không được, hỏi, "Vậy cái này quẻ tượng rốt cuộc là ý gì?" Bốn vị khác đều đều là hậu kỳ đại tu sĩ, thần toán từ tình hình mặc dù đặc thù, nhưng thực chất bên trong cũng là đại tu sĩ, đối mấy vị này, Huệ Thiên Hào ngược lại cũng không tốt đắc tội. Duy chỉ có Tiêu Phàm là hậu sinh vãn bối. Huệ Thiên Hào đối hắn nói chuyện cũng không phải là khách khí như vậy. Tiêu Phàm liếc mắt nhìn hắn, không thèm để ý, lập tức chuyển hướng Thiên Diệu Tiên tử, hỏi: "Thanh Nhu, các ngươi lần trước tìm tới địa đồ chỗ là ở phương hướng nào?" Thiên Diệu Tiên tử thoảng qua sững sờ, đáp: "Phương Bắc." Tiêu Phàm khẽ vuốt cằm, nói: "Vậy liền đúng rồi. Lần này quẻ tượng cùng lần trước quẻ tượng chỉ dẫn không phải một chỗ. Lần trước quẻ tượng chỉ dẫn đúng là Hắc Uyên, lần này lại là chân trời." Kháng Long hữu hối, cô cao tại thượng, đã đến cuối cùng, lại cũng không có chỗ có thể đi Âu Dương Minh Nguyệt hai mắt sáng lên, nhìn bên kia Thúy Phu Nhân một chút, nói, vòng đi vòng lại, điểm cuối cùng chính là. Nơi cấm điện này, vốn là có cá biệt tên, gọi thiên chi cuối cùng. Đến lúc này, mấy cái quẻ tượng chỉ dẫn ngược lại là có thể nối liền nhau. Một lần kia, Huệ Thiên Hào, Thiên Diệu Tiên Tử bọn người tầm bảo, chính là tại Bắc Minh Biển cả chỗ sâu cấm địa phụ cận tìm tới kia vài miếng bảo tàng ngọc bài. Hắc Nguyên mặc dù cũng đã đến Bắc Minh Biển cả chỗ sâu, tính được là cực Bắc chi địa, nhưng cùng nơi cấm địa này tương đối mà nói, nhưng như cũ xem như tại phương Nam. Trong truyền thuyết, nơi cấm địa này mới thật sự là cực Bắc điểm, là toàn bộ Nam Châu đại lục cực Bắc, vì vậy xưng là chân trời. Phương Bắc, lũ lụt, thiên chi cuối cùng, vòng đi vòng lại, điểm cuối cùng chính là. Quẻ tượng rõ ràng chỉ hướng bọn hắn đã từng đi qua cấm địa biên giới, có lẽ lần này, bọn hắn còn muốn càng xâm nhập thêm, thẳng tới cấm địa chỗ sâu mới có thể có phát hiện mới chỉ là thần toán tử đạt được sát phạt chi khí quẻ tượng kết quả nhưng lại là loại nào gợi ý đã đạt được dạng này bói toán kết quả vậy liền tuyệt không có khả năng là không có chút nào căn cứ nếu như là bình thường thuật sư lên quẻ cũng là thôi không đủ để tin nhưng thần toán tử ứng linh trạch tuyệt đối cùng những cái kia bình thường thuật sư hoàn toàn khác biệt vị này thế nhưng là danh xưng phương bắc đại địa bói toán thứ nhất Thần toán tử chi danh, há lại hạnh gây nên, lại nói, quẻ tượng nếu như biểu hiện kết quả khác, còn có thể coi nhẹ, hết lần này tới lần khác nhưng lại là làm người gan chiến tâm kinh sát phạt chi khí, nếu là không làm rõ ràng, lỗ máng hướng phía trước sông, đến lúc đó làm sao náo ra đại phiền toái cũng không biết. Âu Dương Minh Nguyệt nhìn về phía thần toán tử, khẽ hé môi son, nói, đáp bạn, có thể hay không còn có cái khác gợi ý. Thổ Ma ngẫu mặt không biểu tình, chỉ có hai mắt vị trí hồng mang lấp lánh biểu hiện thần toán tử nguyên thần chính đang cật lực suy tư, chốc lát, mới có hơi không lớn xác định nói, tựa hồ cùng quỷ vật có quan hệ, nhưng quẻ tượng chỉ dẫn rất mơ hồ, không thể 10 điểm xác định. Thuật tính thôi diễn, có mức cực hạn, tuyệt không giống truyền ngôn bên trong như thế thần hồ kỳ thần, quẻ tượng chỉ dẫn kết quả có đôi khi cực kỳ mơ hồ, giải thích như thế nào đọc, thật sự chính là rất khảo nghiệm thuật sư tiêu chuẩn. Thuật sư cao minh hay không, không hề chỉ xem người thuật bói toán, càng quan trọng chính là đối quẻ tượng kết quả chính xác giải đọc nhưng quá mơ hồ quẻ tượng, vô luận thuật sư tiêu chuẩn cao bao nhiêu, cũng vô pháp 100% xác định được. Ngay cả thần toán tử đều không ngoại lệ, đã như vậy, vậy chúng ta liền đi chân trời đi một chuyến. Tả hiểu là tại Bắc Minh trong biển rộng, cũng không sợ đi đường Âu Dương Minh Nguyệt chưa làm ra quyết định, đại lãnh chúa càng triển đã cao giọng nói. Về phần sát phạt chi khí, đại lãnh chúa là thật không để trong lòng. Tu vi đến hắn dạng này cảnh giới, bình thường đến nói, chỉ có hắn đi sát phạt người khác, cái kia có người khác đến sát phạt đạo lý của hắn. Huống chi, bọn hắn cái này tầm bảo đoàn đội hình là như thế xa hoa, chiến lực là như thế cường hãn. Bọn hắn không đi giết phạt người khác, người khác nên cảm ơn trời đất. Từ Hắc Uyên chi địa đi thiên chi cuối cùng, nếu như đi đường tắt lời nói, phải xuyên qua toàn bộ ma quỷ biển. Đây là đã biết Bắc Minh biển cả trong thủy vực hung hiểm nhất một chỗ hải vực. Tiêu phàm bọn hắn đến đây Hắc Uyên thời điểm, bất quá là trải qua ma quỷ biển biên giới, hơn nữa còn bởi vì biển cả chiều quan hệ, tuyệt đại bộ phân cao giai động vật biển đều trốn ở nhà mình trong động phủ, không dám ló đầu, như trước vẫn là tao ngộ hai nhóm cường hãn động vật biển, trải qua khổ chiến mới lấy thoát thân. Bây giờ phải xuyên qua toàn bộ ma quỷ biển, nó gian nguy có thể nghĩ. Lần trước thiên diệu tiên tử cùng Huệ Thiên Hào bọn người tầm bảo, tiến về chân trời khu vực biên giới, đi là một con đường khác kính, vòng qua ma quỷ biển. Một lần kia bọn hắn mặc dù có ba tên hậu kỳ đại tu sĩ cùng năm tên nguyên anh trung kỳ tu sĩ liên thủ cũng không dám xông loạn ma quỷ biển dưới mắt có chín tên đại tu sĩ đồng hành lực lượng lại phải cường đại hơn nhiều nhưng muốn hay không xuyên qua ma quỷ biển như trước vẫn là có phần phí suy nghĩ ánh mắt mọi người đều tụ tập đến đại lãnh chúa trên mặt ở đây hắn mới là địa chủ không có người so hắn càng thêm quen thuộc bắc minh biển cả chỗ sâu tình hình đại lãnh chúa cũng việc nhân đức không nhường ai trầm ngâm nói có một đầu đường tắt có thể rút ngắn một nửa lộ trình cái gì đường tắt. Hỗn nguyên thượng nhân hỏi, không gian thông đạo, đầu này không gian đồng đạo là cùng hắc nguyên liền cùng một chỗ, nhiều năm trước tới nay, 10 điểm ổn định. Đương nhiên, cũng không phải ai nghĩ tiến vào liền có thể vào, cần đặc chế hộ thân phù. Loại này hộ thân phù, càng nào đó trong tay còn có chút. Chỉ bất quá, đầu này không gian thông đạo bên kia, vừa lúc đang ma quỷ biển vùng đất trung ương, cũng là cao giai động vật biển tập trung nhất chỗ. Một khi chọc tổ ong vò vẽ lời nói, sẽ khá là phiền toái đại lãnh chúa nồng đậm song mi có chút nhau. Chớ nhìn bọn họ có 9 tên đại tu sĩ đồng hành, nếu thật là tại ma quỷ biển khu vực trung tâm chọc tổ ong vò vẽ, nhưng chưa chắc có thể toàn thân trở ra. Mấy người cũng cau mày lên, mang trưởng quỹ mỉm cười nói, đại lãnh chúa là Bắc Hải Chi Hùng, nghĩ đến tất nhiên sẽ có vẹn toàn đôi bên biện pháp tốt càng triển đã mở miệng nói ra đầu này đường tắt. Vậy liền khẳng định có đối sách tương ứng, tổng không đến mức để đoàn người bốc lên quá lớn phong hiểm bằng không mà nói, còn không bằng đường vòng, mặc dù biết trì hoãn mấy tháng thậm chí thời gian mấy năm, nhưng đối với bọn hắn dạng này tu sĩ cấp cao mà nói, thời gian mấy năm. Trong chớp mắt, cũng không coi là bao nhiêu gian nan. Đại lãnh chúa cười cười, nói, mang đạo hữu quá khen, thù không dám nhận. Biện pháp ngược lại là có một cái, bất quá chỉ là quá ủy khuất các vị đạo hữu Âu Dương Minh Nguyệt từ tốn nói, đại lãnh chúa là muốn chúng ta giả trang động vật biển A. Đại lãnh chúa cười nói, đại trưởng lão coi là thật cơ trí vô song. Giả trang động vật biển còn không đến mức, chỉ là muốn giả mạo một chút động vật biển khí tức. Mặc dù muốn gạt qua tất cả động vật biển, có chút không dễ. Nhưng cũng có thể né tránh tuyệt đại bộ phân động vật biển điều tra, tương đối mà nói, phong hiểm liền thì nhỏ hơn nhiều. Chỉ bất quá các vị đạo hiếu đều là uy chấn một phương hào kiệt, làm như vậy không khỏi yếu thế tại người để một đám sưng tôn sưng tổ trên lục địa bá chủ đi giả mạo trong mắt bọn hắn thấp kém dã man động vật biển, xác thực ủy khuất như thế rất tốt Âu Dương Minh Nguyệt trả lời chắc chắn đơn giản trực tiếp. Cùng cái gọi là mặt mũi tương đối mà nói, hay là trường sinh bất lão càng làm cho người ta coi trọng. Mặc kệ tu vi cao bao nhiêu nữ nhân, quan trọng trước mắt luôn luôn rất thiết thực. Hai tên thủ lĩnh thống nhất ý kiến, những người khác lại càng không có gì nghị. Mấy canh giờ về sau, ma quỷ biển khu vực trung tâm. Vạn trượng đáy biển chỗ sâu, dãy núi vây quanh bên trong. Một đạo bạch sắc quang mang, bỗng nhiên từ một mảnh đen kịt đáy biển lộ ra, cực kỳ sáng tỏ, còn mang theo mấy phân cuồng bạo chi khí. Cùng lúc đó, từng đợt không gian ba động hướng bốn phía dập dần lái đi. Nguyên bản tại phụ cận du động kiếm ăn rất nhiều hải ngư động vật biển, lập tức chạy tứ tán. Động tác hơi chậm một chút, nhào nhào bị không gian ba động quấy đi vào, nháy mắt liền bị xé thành mảnh nhỏ, hài cốt không còn. Sau một lát, hào quang màu nhũ bạch dần dần tiêu tán, từ đó phiêu ra mười đạo nhân ảnh. Bảy nam tam nữ, tiêu phàm vốn là muốn đem thổ ma ngẫu thu nhập trong không gian giới chỉ, dạng này an toàn một chút. Vô luận như thế nào, đây là đang mấy ngàn thậm chí hơn 10 ngàn trượng sâu đáy biển, thổ ma ngẫu cũng không hiểu phải thủy độn thuật. Nhưng thần toán tử không chút khách khí liền cự tuyệt hắn hảo ý. Thổ ma ngẫu thể nội chỉ có hai hồn năm phách, vô chi vô biết, ngày bình thường ẩn thân tại bức sức nhân tạo không gian bên trong, đương nhiên không có gì. Nhưng mà để hắn thần toán tử nguyên thần cũng cả ngày buồn bực tại loại địa phương kia, quả thực chính là vô cùng nhục nhã. Tiêu phàm cũng tịnh chưa kiên trì. Thổ ma ngẫu mặc dù không hiểu được thủy độn thuật, thần toán tử tu luyện lại là chính tông nhất thủy thuộc tính thần thông. Đã dưới mắt cỗ này ma ngẫu đã cấp cho hắn tạm thời cư trú, vậy liền lấy ý kiến của hắn làm chủ. Chân chính để tiêu phàm cảm thấy mới là hắn mới vừa từ bên trong đi ra đầu kia không gian thông đạo. Lấy tiêu phàm tại không gian thần thông bên trên tạo nghệ rất dễ dàng liền có thể nhìn ra được, cái này kỳ thật không phải một đầu hoàn chỉnh không gian thông đạo, mà là một đoạn nhỏ. Nói cách khác, đây vốn là một đầu thật dài không gian thông đạo ở giữa cực ít một bộ phân, không biết nguyên nhân gì, vậy mà cơ bản hoàn hảo không chút tổn hại bảo tồn lại. Trong đó đến cùng có người hay không vì nhân tố, tạm thời không được biết. Chỉ bất quá, lối ra ngay tại ma quỷ biển khu vực trung tâm, cái này một đoạn nhỏ không gian thông đạo chân chính giá trị, cơ bản là không. Nếu như bọn hắn không phải muốn từ hắc uyên chạy tới chân trời, căn bản liền sẽ không sử dụng đầu này không gian thông đạo. Mà chân trời chính là thượng cổ vòng cấm, không gian cấm chế rất nhiều, tràn ngập nguy hiểm, không có việc gì ai sẽ hướng nơi đó chạy loạn. Vừa vừa từ không gian thông đạo bên trong ra, đại lãnh chúa ống tay áo lắc một cái, thả ra một đầu đen nhánh tàu cao tốc, đầu này tàu cao tốc rõ ràng là lấy một loại nào đó động vật biển vật liệu luyện chế mà thành, tàn mát ra cực kỳ mãnh liệt động vật biển khí tức, mà lại linh áp ba động cường đại dị thường cơ hồ cùng hóa hình hậu kỳ động vật biển khí tức tương đương. Tự nhiên, đây là đại lãnh chúa thi triển nào đó loại thần thông, mới khiến cho đầu này trong nước tàu cao tốc khí tức cảm giác bên trên kinh khủng như vậy. Dù coi như là tại ma quỷ biển, hóa hình hậu kỳ động vật biển cũng đã là đỉnh phong tồn tại, bình thường động vật biển, chỉ cần cảm ứng được cái này của khí tức kinh khủng, lập tức liền sẽ bỏ trốn mất dạng, chính là cùng giai hậu kỳ động vật biển, cũng sẽ chú ý cẩn thận, không dễ dàng lên hấn. Thân là Hắc Uyên đại lãnh chúa, cần thường xuyên đến hướng tại Bắc Minh Đại Địa, một đầu dạng này tàu cao tốc, ngược lại là phi thường áp dụng. Màu đen tàu cao tốc không lớn, nhưng dung nạp 10 cái người vẫn là thước tha có dư, thậm chí còn có thể để cho mỗi người đều có một gian nho nhỏ mật thất, đà tọa nghỉ ngơi. Thẹn vì địa chủ, đại lãnh chúa liền tự động tự giác gánh vác điều khiển tàu cao tốc trách nhiệm. Trừ bọn hắn hắc Uyên ba vị lãnh chúa, những người khác đối ma quỷ biển địa hình cũng chưa quen thuộc. Đầu này vàng thao lẫn lộn kế sách, hiệu quả thực tế ngoài dữ liệu tốt, tàu cao tốc ở trong nước biển cực tốc phi đột, trên đường đi vậy mà không có gặp đến bất cứ phiền phức gì, những nơi đi qua, không nhìn thấy bao nhiêu cao giai động vật biển. Đại bộ phận phân động vật biển đang tàu cao tốc đến trước khi đến, cảm ứng được tàu cao tốc khí tức, đã sớm lui tránh tránh xa. Chỉ có cực thiểu số không kịp tránh đi quá xa động vật biển, đại lãnh chúa mấy người cũng làm như không thấy, chợt lóe lên, tuyệt không phức tạp đuổi theo giết bọn chúng. Cao giai động vật biển vật liệu cố nhiên chân quý, một chuyến này 10 người lại có ai sẽ bởi vì nhỏ mất lớn. Tiêu phàm đã từng hỏi thăm qua, vì cái gì không trực tiếp từ không trung phi độn. Ma quỷ biển trong biển hung thú tung hoành, không trung hẳn là tương đối an toàn chút. Đại lãnh chúa nói cho hắn, ma quỷ biển sở dĩ là Bắc minh biển cả hung hiểm nhất thủy vực, không chỉ ở chỗ trong biển hung thú rất nhiều, càng quan trọng chính là, ma quỷ biển là biển cả chiều nơi phát nguyên một trong, có đôi khi sẽ không hề có điểm báo trước, liền bộc phát to lớn hải chiều một khi bị hải triều cuốn vào hạ tràng như thế nào có thể nghĩ tiêu phàm thế nhưng là tận mắt chứng kiến quá đại hải triều uy lực sau một tháng màu đen tàu cao tốc bỗng nhiên từ đáy biển phóng lên tận trời bắn thẳng đến vân tiêu mang theo vô tận bọt nước nơi này đã rời đi ma quỷ biển phạm vi đến tương đối an toàn khu vực tàu cao tốc ở trong biển tốc độ bay dù nhanh đến cùng còn là không bằng mọi người ở trên không trung phi độn tốc độ mà lại tại đáy biển chỗ sâu gặp được cao giai động vật biển tỷ lệ hay là phải lớn hơn nhiều. Bắc Minh biển cả không chung cứ việc cũng không ít hung cầm, so ra mà nói, hay là so đáy biển yếu lược micro ampe toàn chút. Đại lãnh chúa thu tàu cao tốc, mọi người riêng phần mình điều khiển độn quang hướng về phía trước. Mắt thấy tiêu phàm không tốn sức chút nào, liền cùng chín tên đại tu sĩ sóng vai mà đi, đại lãnh chúa âm thầm kinh ngạc. Tiêu phàm vừa mới đặt chân nguyên anh trung kỳ cảnh giới không bao lâu, điểm này là nhất định không thể nghi ngờ, đại lãnh chúa tin tưởng con mắt của mình sẽ không nhìn lầm, mà lại cực kỳ trẻ tuổi, xa so cùng giai tu sĩ muốn trẻ tuổi hơn nhiều. Đại lãnh chúa mặc dù không rõ ràng tiêu phàm cụ thể tuổi tác, nhưng cũng có thể nhìn ra được, dù coi như cùng nguyên anh sơ kỳ tu sĩ so ra, tiêu phàm cũng vẫn như cố tính được là phi thường trẻ tuổi. Hết lần này tới lần khác cái này cái trẻ tuổi hậu sinh, pháp lực lại là như thế hùng hậu, loại này không chút nào thấp hơn đại tu sĩ tốc độ bay, đã đủ kinh người xem ra Âu Dương Minh Nguyệt tận lực tại tầm bảo trong đội ngũ gia nhập như thế một vị ngây ngô trung kỳ tu sĩ, tuyệt đối không phải thẳng thắn mà vì. Một nhóm người người ở trên không phi đột, lẫn nhau ở giữa cũng không thế nào trò chuyện, chỉ lo cắm đầu đi đường, quả nhiên là nhanh như điện chấp, nhanh làm cho người khác lóa mắt. Bỗng nhiên ở giữa, đi đầu dẫn đường đại lãnh chúa bỗng nhiên đè lại độn quang, thân hình cao lớn bỗng nhiên tại không trung dừng lại. Hơn 9 người người cũng đồng loạt đè lại độn quang không có người hỏi thăm vì cái gì, bởi vì bọn hắn đều cảm ứng được kia cỗ rất không tầm thường khí tức. Quá cường đại, cường đại đến ngay cả bọn hắn như thế một đám tu sĩ cấp cao đều có chút không rét mà run. Dạng này áp lực kinh khủng, không phải một người hoặc là một đầu động vật biển có thể tạo thành, mà là một chi quân đội. Một chi cường đại quân đội, mọi người không khỏi hai mặt nhìn nhau. Tại cái này bắc minh biển cả chỗ sâu, sắp tiếp cận thiên chi cuối thượng cổ cấm địa, làm sao có thể xuất hiện một chi cường đại quân đội. Nhưng mà, mọi người cũng không nghi ngờ là cảm ứng của mình phạm sai lầm. Thân là hậu kỳ đại tu sĩ, thân kinh bách chiến, dạng này cảm ứng, sao có thể có thể phạm sai lầm. Ngay sau đó, bọn hắn liền thấy kia nhánh quân đội. Xa xa chân trời, một đạo hắc tuyến bỗng nhiên xuất hiện, kéo dài mấy trăm bên trong rộng. Đây không phải chi quân đội này thọc sâu, mà là chính diện độ rộng. Một chi xếp hàng đi tiến vào, chính diện độ rộng đạt tới số dài trăm dặm quân đội, tổng số chi ít cũng tại 10 triệu trở lên, thậm chí mấy ngàn vạn chi chúng cũng rất bình thường. Trong nháy mắt, đạo này hắc tuyến liền trở nên rõ ràng rất nhiều, một cỗ ma khí phóng lên tận trời. Sát phạt chi khí, đứng tại tiêu phàm bên người thổ ma ngẫu, buồn buồn nói một câu như vậy. Ngũ hành bói toán, ngược lại là thần toán tử thôi diễn kết quả cái thứ nhất hiện ra tại trước mắt mọi người, biến thành sống sờ sờ sự thật. Một ngựa đi đầu đại lãnh chúa không nói hai lời, dưới chân độn quang cùng một chỗ, trực tiếp phía bên phải nghiêng bay đi lên, tất cả mọi người theo sát phía sau, không bao lâu liền bay đến cực cao trên trời cao, cương phong lẫm liệt, phá mặt như đao. Thậm chí ngay cả tiêu phàm đều cảm thấy đến hô hấp không thông suốt. Tu sĩ mặc dù đều sẽ ngự khí hoặc là giá vân phi đột, nhưng phi hành cao độ cũng có nhất định hạn chế. Như là thủy đột, tu luyện thủy đột thuật càng cao minh hơn, pháp lực càng đục dày, liền có thể lặn xuống nước càng sâu. Bây giờ bọn hắn đã đi tới tầng cương phong, tu sĩ tầm thường, quả quyết bay không được cao như vậy phía trước đến nếu là một chi quân đội, như vậy không hề nghi ngờ, chủ yếu vẫn là lấy chung đê giai tu sĩ làm chủ, tu sĩ cấp cao khẳng định là số ít. Nếu như thế, phi hành cao độ liền không khả năng quá cao. Bọn hắn kịp thời trốn đến tầng cương phong, lại rời xa quân đội phải qua đường, chỉ cần không có tu sĩ cấp cao tận lực đến cao như thế tầng cương phong đến điều tra, cũng là không ngờ sẽ bị người phát hiện. Mặc dù như thế, đại lãnh chúa tốt hơn theo để tay ra mấy cái che đậy khí tức kết giới. Vạn nhất chi quân đội này bên trong có thần niệm chi lực đặc biệt cường đại cao nhân, mấy cái này kết giới liền có thể hữu hiệu ngăn cản thần niệm điều tra. Mà lại, căn cứ kinh nghiệm để phán đoán, số lượng như thế đông đảo một nhánh đại quân, trong đó nhất định có số lượng không ít tu sĩ cấp cao. Nếu không, căn bản là thống ngự không được khổng lồ như vậy một chi quân đội. Thậm chí, trong đó còn có mộ linh kỳ cao nhân tiền bối tự mình tỏa trấn cũng cũng chưa biết. Cùng đại lãnh chúa thả ra che đậy kết giới về sau, mọi người lúc này mới riêng phần mình thi triển thần thông, từ quan sát kỹ chính nhanh chóng hướng bên này tới gần nhánh đại quân này. Dần dần thấy rõ ràng, tất cả mọi người kìm lòng không đặng hít vào một ngụm khí lạnh. Ma đạo đại quân, dõi mắt chỗ đến, toàn bộ đều là các loài ma thú cùng ma tu. Ma khí trùng thiên, thất dạ giới, hỗn nguyên thượng nhân bỗng nhiên thì thảo nói, những ma thú này, khí tức cùng lúc trước công kích ma diễm thành cái đám kia ma thú là giống nhau như đúc. Chỉ bất quá, nhóm này ma thú cấp bậc xa lệ thú sơn mạch ma thú cấp bậc phía trên. Trước đó không lâu tấn công ma diễm thành cái đám kia ma thú, số lượng mặc dù đông đảo, nhưng trong đó tuyệt đại bộ phân đều là ma hóa chưa lâu yêu thú. Không ít hay là ma thú bình thường, ngay cả vốn phân linh áp đều không có. Mà trước mắt nhóm này ma thú đại quân, cũng đại bộ phận phân đều tản ra không kém linh áp, rất rõ ràng không phải lâm thời ma hóa yêu thú, mà là mạnh mẽ ma thú đại quân. Lúc ấy tiêu phàm liền đã từng nói, lệ thú sơn mạch ma thú cùng thất giả giới cặn bã còn lại tương quan. Nơi đó vốn là yêu thú xào huyệt, không tin bị tuyển làm cự hình phong ấn chi địa, đem đến ngàn vạn mà tính thất giả giới ma tu quỷ tu chấn sát, yêu thú nhận ma khí lây nhiễm, dần dần bị ma hóa thành ma thú, cùng thất giả giới nhận tổ quy tông. Bây giờ nhiều như vậy ma thú, bỗng nhiên xuất hiện tại Bắc Minh Biển cả chỗ sâu. Trùng trùng điệp điệp hướng bên này đánh tới, kia cũng chỉ có một giải thích không gian thông đạo nặng mới mở ra. Thất giả giới đại quân, cứ như vậy âm thầm giết tới đây. Giao diện đại chiến chính thức khởi động lại, sắc mặt của mọi người lập tức trở nên cực kỳ ngưng trọng. Mặc dù bọn hắn đều là uy chấn một phương siêu cấp cường giả, ngày bình thường rất ít có chuyện gì có thể để bọn hắn giật mình. Nhưng giao diện đại chiến tuyệt đối là một ngoại lệ. Cái này mấy năm ở giữa, mọi người vẫn luôn tại truyền ngôn, giao diện đại chiến muốn nặng mới mở ra. Một chút đa mưu túc trí người cũng bắt đầu vì ứng đối giao diện đại chiến làm chuẩn bị, nhưng mà khi giao diện đại chiến chân chân thật thật hiện ra ở trước mắt mình thời điểm, vẫn là không nhịn được rung động không hiểu. Đây không phải quan hệ đến một môn một phái tranh đấu, cũng không phải quan hệ đến một nước một bang chiến tranh, thậm chí cũng không phải Nam Châu Đại Lục đã từng phát sinh qua chính ma đại chiến. Mà là mấy cái giao diện đại chiến, mấy vạn năm trước trận kia thượng cổ giao diện đại chiến, đã từng lan đến gần mấy cái giao diện, toa ma giới, thất dạ giới, huyền ta giới mấy cái liền nhau xen lẫn giao diện, đánh cho long trời lở đất, không ít tông môn triệt để xuống dốc, không ít chủng tộc bị từ giao diện xóa tên. Thảm liệt vô so, mặc kệ là cấp thấp tu sĩ hay là tu sĩ cấp cao, dù coi như là ngộ linh kỳ đại năng giả, cũng vô pháp may mắn thoát khỏi. Vô luận là ai, mặc kệ tu vi cao bao nhiêu, muốn tại dạng này giao diện đại chiến bên trong sống sót, trừ bản thân thực lực mạnh mẽ, còn cần nghịch thiên vận khí tốt. Bây giờ liền bắt đầu rồi sao? Có người thấp giọng nói, tựa hồ còn có chút khó có thể tin một mực bị coi như truyền thuyết cổ xưa giao diện đại chiến cái này liền thật đánh lại không là truyền thuyết rồi không có người trả lời đáp án là rõ ràng dưới chân bọn hắn cái này hơn ngàn vạn ma đạo đại quân tuyệt không phải nhàn đến phát chán đến nơi đây lắc lư nhất là quan trọng chính là cái này đến một triệu cấp ma thú cùng ma tu đi tiến vào chỉnh tề lẫn nhau ở giữa rất ít nghe tới trò chuyện chỉ có đại quân quá cảnh lúc tất nhiên sẽ có chỉnh tề nghiêm nghị thanh âm Mặc dù bọn hắn tại Ma Đạo trong đại quân cảm ứng được cao giai ma tu cùng số lượng của ma thú, không như trong tưởng tượng nhiều như vậy, nhưng lại không có ảnh hưởng chút nào đối toàn bộ đại quân chỉ huy cường độ. Không hề nghi ngờ, đây là một chi tinh binh, nghiêm chỉnh huấn luyện, dụng cụ tra tấn tinh lương, bọn hắn vẫn luôn tại vì trận đại chiến này làm chuẩn bị tiêu phàm trầm giọng nói. Muốn huấn luyện một chi khổng lồ như vậy quân đội, cũng không phải thời gian sớm chiều toa ma giới bên này còn tại ca múa mừng cảnh thái bình đại đa số người tu chân đối giao diện đại chiến khởi động lại xem như một loại trò đùa lời nói tới nghe, ép căn bản không hề cảm nhận được bất luận cái gì chiến tranh bóng tối, chớ đừng nói chi là chuẩn bị chiến đấu cảm giác cấp bách. Tiêu phàm lần đầu tiên nghe nói Bắc Minh Biển cả chỗ sâu thượng cổ cấm xuất hiện dị thường không gian ba động, cũng chính là tại mấy năm trước đó, đối này không có cái gì cảm tính nhận biết. Mà bây giờ, tòa ma giới cũng còn không người nào biết, không gian thông đạo đã một lần nữa liên thông, thất giả giới đại quân đã giết tới hơn nữa là hơn ngàn vạn tinh nhuệ chi sư giữa hai bên khác biệt không thể tính theo lẽ thường chỉ có thể nói thất dạ giới vẫn luôn tại vì trận này giao diện đại chiến làm chuẩn bị giao diện thông đạo vừa mở ra lập tức liền nổi lên tam quân giết toa ma giới một trở tay không kịp cũng không nhất định khả năng thất dạ giới bên kia giao diện thông đạo dị thường so với chúng ta bên này càng thêm rõ ràng âu dương minh nguyệt lập tức lắc đầu nhẹ nói nếu như sớm tại rất nhiều năm trước thất giả giới bên kia liền biểu hiện giao diện đồng đạo có nặng mới mở ra dấu hiệu, vậy bọn hắn liền có đầy đủ thời gian đến thương thảo đối sách, huấn luyện tinh binh, làm tốt chiến tranh công tác chuẩn bị. Vậy bây giờ chúng ta nên làm như thế nào? Nhất định phải lập tức nghĩ cách thông chi chân vũ môn cùng huyền âm giáo mới được, bằng không bọn hắn sẽ bị đánh trở tay không kịp nhìn qua dưới chân kéo dài không dứt, không thể nhìn thấy phần cuối ma đạo đại quân, tiêu phàm song nghi chăm chú nhau. Mặc dù chân vũ môn cùng huyền âm giáo đều là siêu cấp đại tông, tại chính ma mười lớn trong tông môn xếp hạc, thực lực cực kỳ hùng hậu, bắc minh chi địa, còn có không ít cái khác bên trong môn phái nhỏ, nhưng là tại vội vàng không kịp chuẩn bị tình huống dưới cùng dạng này một chi tinh nhuệ ma thú đại quân tiếp chiến, ăn thiệt thòi cơ hồ là nhất định. Thậm chí chân vũ môn cùng huyền âm giáo đều chưa hẳn có thể ngăn cản được, làm không tốt đánh một trận xong, toàn bộ bắc minh đại điện liền thành ma đạo đại quân thiên hạ. Có cái này vững chắc lô cốt đầu cầu, thất giả giới đến tiếp sau lực lượng liền có thể liên tục không ngừng thua đưa tới, tiến một bước mở rộng ưu thế. Đại lãnh chúa nói, kia cũng không cần thiết, chân vũ môn cùng huyền âm giáo, không như trong tưởng tượng như thế lười biếng, kể từ khi biết chân trời thượng cổ cấm xuất hiện dị thường không gian ba động, bọn hắn đã sớm phái người đi giám thị. Mà lại bắc minh trong biển rộng, cho tới bây giờ đều không thiếu khuyết động vật biển thợ săn. Nhìn thấy những này mà đạo đại quân, bọn hắn sẽ lấy tốc độ nhanh nhất trở về chạy tiêu phàm nghe xong, thoảng qua an tâm mấy phân. Vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? là tiếp tục hướng phía trước, hay là, Huệ Thiên Hào nhịn không được hỏi, đương nhiên là tiếp tục hướng phía trước, đã đến nơi này, tuyệt không có nửa đường bỏ cuộc đạo lý đại lãnh chúa quả quyết đáp. Đại ca, mục đích của chúng ta, nhưng chính là bọn hắn đến địa phương áo trắng của Ma Tây Môn ngạo nhịn không được thấp giọng nhắc nhở một câu, hai mắt gắt gao tiếp cận phía dưới cuồn cuộn không dứt ma đạo đại quân. Bọn hắn muốn đi thiên tri cuối cùng, chính là thượng cổ cấm địa, mấy vạn năm trước không gian thông đạo tại toa ma giới bên này lối ra nếu như không gian thông đạo một lần nữa liên thông hay là cùng năm đó đồng dạng bọn hắn lần này đi xác thực chính là sông thẳng ma đạo đại quân hang ổ nó tính nguy hiểm chi lớn quả thực tột đỉnh đại lãnh chúa lắc đầu nói cái này cũng không sao cẩn thận chút chính là lấy bọn hắn thực lực chỉ cần không lâm vào trong vòng vây không gặp được mộ linh kỳ cao nhân dù coi như là đối mặt hàng trăm hàng ngàn vạn ma đạo đại quân cũng nghiêm nghị không sợ âu dương minh nguyệt trầm ngâm nói xác thực phải cẩn thận chút dưới mắt những ngày ma nhân ma thú không cần để ý nhưng khổng lồ như vậy một nhánh đại quân có ngộ linh kỳ cao nhân tỏa trấn cũng vô cùng có khả năng chín tên nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ tăng thêm tiêu phàm nếu thật là gặp được một vị ngộ linh kỳ cao nhân lại cũng không cần quá e ngại sức đánh một trận luôn luôn có ngộ linh kỳ cao nhân tuyệt không có khả năng đem bọn hắn một chống toàn diệt mấu chốt bốn phương tám hướng đều là thất dạ giới ma quân một khi bị ngộ linh kỳ cao nhân cuốn lấy vô cùng vô tận ma đạo đại quân ùa lên bọn hắn liền có thông thiên triệt địa chi năng, cũng khó thoát vận rủi. Mọi người thương lượng về sau, quyết định lách qua ma đạo đại quân, từ một phương hướng khác thẳng xu thế chân trời. Dù coi như nhánh đại quân này thật có mộ linh kỳ cao nhân tỏa chấn chỉ huy, cái này vị đại năng người tất nhiên cũng không sẽ rời đi mình thuộc hạ quá xa. Chỉ cần cùng ma đạo đại quân bảo trì khoảng cách nhất định, tương đối mà nói, chính là tương đối an toàn. Về phần đến chân trời về sau, nên làm như thế nào, lại kiến cơ hành sự là xong đã đến nơi này, lại lui về, ngay cả tiêu phàm đều cảm thấy có chút đáng tiếc. Lập tức mọi người lái độn quang, chậm rãi hướng đông bắc phương hướng lướt tới, mặc dù là tại cực cao thương khung chi đỉnh tầng cương phong, tuyệt đại bộ phân ma tu cùng ma thú đều khó mà đến cao độ, mọi người hay là 10 điểm chú ý cẩn thận, Âu Dương Minh Nguyệt cùng đại lãnh chúa hai vị thân tự xuất thủ, không ngừng đánh ra từng cái kết giới, đem một đoàn người khí tức gắt gao che đậy, tuyệt không tiết lộ một chút điểm. trọn vẹn thối lui đến ở ngoài mấy ngàn dặm, lại cũng không nhìn thấy ma đạo đại quân cái bóng mọi người lúc này mới tăng tốc tốc độ bay tiếp tục hướng chân trời bay đi bất quá vì cam đoan không bị thất dạ giới ma đạo đại quân phát hiện mọi người còn tiếp tục dừng lại tại cực cao tầng cương phong lạnh thấu xương cương phong chẳng những có thể lấy trở ngại đại đa số ma tu ma thú đến độ cao này còn có thể hữu hiệu che đậy đại, đại bộ phận phân khí tức duy nhất không được hoàn mỹ chính là tại tầng cương phong cấp tốc phi đột thực tế quá hao phí chân nguyên pháp lực Tiêu phàm lại cũng có thể theo kịp đồng bạn tốc độ. Cần biết hắn phong độn thuật chính là học được từ ngân dược lôi bằng, mà ngân dược lôi bằng thì là trời sinh phong lôi thuộc tính yêu linh. Minh mông vô bờ biển cả chỗ sâu, một đạo màu ngà sữa to lớn cột sáng, thẳng ngút trời. Từ xa nhìn lại, xung quanh không khí đều đang không ngừng vặn vẹo, từng vòng từng vòng không gian ba động hướng bốn phía khuếch tán ra. Tất cả mọi người đè lại độn quang, tại cực cao trên trời cao, ngưng thần nhìn qua kia đạo cự đại sữa cột sáng màu trắng, mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc. Hiển nhiên, tất cả mọi người cảm nhận được nơi đó mãnh liệt không gian ba động. Dù coi như là tiêu phàm, đã từng xuyên qua qua hai lần mãnh liệt vô so không gian phong bạo, cũng chưa bao giờ thấy qua dạng này không gian thật lớn vặn vẹo. Không hề nghi ngờ, nơi đó chính là thiên tri cuối cùng, cũng là trong truyền thuyết Bắc Minh Biển cả cực điểm, Nam Châu Đại Lục cực Bắc cũng là những năm này vẫn luôn để Nam Châu đại lục các tu sĩ không ngừng nhấc lên thượng cổ cấm địa. Từ kia thẳng mút trời to lớn cột sáng liền có thể nhìn ra được, không gian thông đạo này đến cùng đến cỡ nào to lớn. Nếu không phải như thế, cũng không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn đem lên 10 triệu ma đạo đại quân từ thất dạ giới truyền tống đến toa ma giới tới. Tiêu phàm thẳng đến lúc này, mới xem như minh bạch cái gì gọi là giao diện không gian thông đạo. Bởi vì cái gọi là nhìn núi làm ngựa chết bọn hắn tại cực cao tầng cương phong xa xa liền thấy kia to lớn cột sáng, nhưng thật muốn đuổi tới đó, kia còn rất sớm. Dưới mắt, một nhóm 10 người, người bất quá khó khăn lắm đến thiên tri cuối biên giới chỗ, cũng chính là lần trước Huệ Thiên Hào Thiên Diệu tiên tử mấy người tới qua địa phương, một cái diện tích không tính quá đảo nhỏ tự. Kỳ thật hòn đảo này cũng có hơn nghìn dặm địa phương tròn, đặt trên địa cầu, chính là là rất lớn hòn đảo. Nhưng ở Bắc Minh Biển Cả, loại này quy mô hòn đảo, thật không có chỗ xếp hạng. Nhưng chính là hòn đảo này, bọn hắn hiện tại cũng không thể tùy ý tới gần, đã sớm bị ma đạo đại quân chiếm lĩnh. Nơi này cách không gian thông đạo đã rất gần, đương nhiên sẽ trở thành quân sự cứ điểm, đóng quân trọng binh chấn giữ. Tại dạng này giao diện đại chiến bên trong, chủ công phương tất nhiên sẽ treo lên 12 phân tinh thần đến toàn lực chấn giữ không gian thông đạo. Đây là từ thất dạ giới liên tục không ngừng thu hoạch được viện binh duy nhất bảo hộ, một khi không gian thông đạo bị phá hủy, lập tức chính là tai họa ngập đầu không có liên tục không ngừng đến tiếp sau viện binh, quân tiên phong lập tức liền lại biến thành một mình, bị tiêu diệt hạ chàng có thể nghĩ. Nghe nói, tại thời kỳ thượng cổ trận kia giao diện đại chiến bên trong, tòa ma giới liền đã từng nghĩ hết trăm phương ngàn kế, muốn phá hủy không gian thông đạo, chỉ là từ đầu đến cuối cũng không từng thành công. Cuối cùng vẫn là vô cực thiên tôn hoành không xuất thế, liên tiếp đánh bại giới diện khác đỉnh tiêm cao thủ, làm cho cấp cao chiến lực phát sinh nghiêm trọng không đối cùng nghiêng, lúc này mới ngăn cơn sóng dữ đem giới diện khác thế lực đuổi trở về muốn hay không đi xuống xem một chút mọi người ở trên không hướng phía dưới quan sát có người hỏi tiêu phàm nhẹ nhàng lắc đầu nói nơi này không phải quẻ tượng chỉ dẫn chỗ lại tới đây huyền vũ giáp không có chút nào cảm ứng làm vô cực môn tam đại bảo vật trấn giáo bên trong một kiện đây là huyền vũ giáp một hạng trọng yếu công năng thường thường có thể cùng tiêu phàm bói toán thôi diễn kết quả phát sinh một loại nào đó thần bí cảm ứng cộng minh đã ở đây Huyền Vũ Giáp không có bất kỳ cái gì cảm ứng vậy trong này nhất định không phải quẻ tượng chỉ dẫn địa phương Âu Dương Minh Nguyệt song nghi cao lại nói vẫn là phải đi xuống xem một chút nói hướng xa xa không gian thông đạo nhìn một cái nơi này đều đã đề phòng xâm nghiêm không gian thông đạo vị trí liền nhất định càng thêm khó mà tiếp cận cũng nên tại làm rõ tình huống mới có thể quyết định bước kế tiếp hành động mà lại tình huống tựa hồ so với bọn hắn trong tưởng tượng còn không vui hơn xem tiêu phàm đáy mắt lục mang lấp lánh, gắt gao tiếp cận xa xa không gian thông đạo, chốc lát, chậm rãi nói, mặc kệ chúng ta muốn làm cái gì, đều nhất định phải nhanh. Bọn hắn ngay tại bầy trận, tựa như là một cái không gian cấm chế đại trận, mượn nhờ không gian thông đạo không gian thật lớn chi lực, đem chung quanh nơi này trên trời dưới đất đều che đậy, không cho phép ngoại nhân tới gần. Đại trận này, không bao lâu liền có thể triệt để bố trí xong sắc mặt của mọi người lập tức trở nên cực kỳ nghiêm trọng tiêu phàm chẳng những tinh thông không gian thần thông cũng là trận pháp phương diện đại tông sư hắn đã nói như vậy vậy liền khẳng định không sai muốn đi cũng được trước biết rõ ràng tình huống bên kia không thể mù quáng mặc dù như thế hỗn nguyên thượng nhân hay là đưa ra ý kiến của mình tây môn ngạo cười lạnh một tiếng nói lần này bên cạnh ma nhân nhiều như vậy bắt một cái đến siêu hồn cũng không khó hỗn nguyên thượng nhân lắc đầu nói giá thấp bắt tới vô dụng muốn bắt cao dai cũng không phải là dễ dàng như vậy kỳ thật có bọn hắn 10 người tụ cùng một chỗ mà kể cao bao nhiêu dài ma nhân cũng nhất định có thể bắt đến, mấu chốt là không thể đánh rắn động cỏ. Một khi tiết lộ phong thanh, lập tức cũng không biết có bao nhiêu ma nhân ma thú hướng bọn hắn chen chúc mà đến, nhiều năm mưu đồ lập tức trôi theo nước chảy. Âu dương minh nguyệt thật dài mi mắt mau nháy mắt, ánh mắt liền nắm chặt thiên diệu tiên tử, từ tốn nói, thủy đạo bạn, cái này liền muốn ngượn nặng ngươi. Thiên diệu cung dịch dung giả dạng thuật thiên biến vạn hóa, muốn giả mạo những này ma nhân, nghĩ đến khó không được ngươi đi có thể thiên diệu tiên tử trả lời chắc chắn cực kỳ đơn giản. Tiêu phàm, người viên kia tam thủ ma lang nội đan, lấy ra cho ta dùng một lát tiêu phàm không nói hai lời, từ chữ vật vòng tay bên trong đem viên kia nắm đấm lớn tiểu nhân màu nâu đen nội đan lấy ra ngoài, giao đến thiên diệu tiên tử trong tay. Thiên diệu tiên tử nhìn cũng không nhìn, đàn hé miệng, liền đem viên nội đan kia hút tiến vào trong bụng. Lập tức, một cỗ mãnh liệt vô so ma khí, từ thiên diệu tiên tử trên thân thấu thể mà ra, vậy mà cùng bọn hắn cảm ứng được những cái kia thất dạ giới ma nhân khí tức giống nhau như đúc. Cùng lúc đó, thiên diệu tiên tử khuôn mặt cũng biến thành bắt đầu mơ hồ, trong nháy mắt, liền hóa thân thành một tên tướng mạo giữ tợn hung ác kim đan kỳ ma nhân. Ở đây mặc dù đều kiến thức rộng rãi, trong đó có người cũng tinh thông dịch dung giả dạng thuật, nhưng thấy thiên diệu tiên tử như vậy biến hóa, lại từng cái nhìn mà than thở. Đây mới thực sự là thần hồ kỳ kỹ, ta cùng đi với người tiêu phàm nhẹ nói. Khỏi phải, tất cả mọi người đi trong biển chờ lấy, ta đi một lát sẽ trở lại một lời chưa tất, trong không khí một trận gợn nước dập dờn, thiên diệu tiên tử liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thật là cao minh huyễn thuật, không hổ là đương đại thiên diệu cung chủ đại lãnh chúa không chịu được tán thưởng một câu, ánh mắt hữu ý vô ý ở giữa tại Âu Dương Minh Nguyệt cùng Huệ Thiên Hào đám người trên mặt đảo qua. Xem ra trước đây ít năm phát sinh ở Nam Châu Đại Lục Đại Sự, hắn cũng đã được nghe nói, khả năng còn gặp qua hạo thiên tông hạo nhật môn vì truy nã thiên diệu tiên tử phát ra lệnh treo giải thưởng. Tại nhiều người như vậy truy sát phía dưới, thiên diệu tiên tử vậy mà không có viễn phó Bắc Hải, nhờ bao che với hắn hắc huyên chi địa, mà là một mình trèo chống hai mươi mấy năm. Xem ra có hơn phân nửa công lao phải nhớ tại cái này thần bí khó lường huyễn thuật phía trên. Âu Dương Minh Nguyệt thần sắc như thường, thật giống như hoàn toàn không rõ đại lãnh chúa ánh mắt ý tứ, Huệ Thiên Hào lại nhịn không được khẽ hừ một tiếng, quay hàm chống lại chống, cuối cùng vẫn là nhịn xuống không nói gì thêm lời khó nghe. Ám toán sát hại kết tóc thê tử, lại truy sát thiên diệu tiên tử hai ba mười năm, cuối cùng nhưng vẫn là bị thiên diệu tiên tử cùng tiêu phàm ở ngay trước mặt hắn nghênh ngang rời khỏi. Đây quả thực là huệ thiên hào trong cả đời lớn nhất khắc lịch sử, vô luận ai câu lên đoạn này hồi ức, đều sẽ để hắn giận phát như cuồng, đồng thời cũng buồn bực không thôi. Đại lãnh chúa mỉm cười, rời ánh mắt, hắn có lẽ biết huệ thiên hào cùng thiên diệu tiên tử tiêu phàm ở giữa yêu hận tình cừu, có lẽ không biết, cái này cũng không gấp. Có phải là đắc tội Huệ Thiên Hào? Nói thực ra, cũng Hào không quan trọng. Lấy bản thân hắn tạo nghệ cùng Hắc Huyên chi địa thực lực, phóng nhãn toàn bộ Nam Châu Đại Lục, còn thật không có mấy người đáng giá hắn kiêng kỵ. Huệ Thiên Hào hoàn toàn không tại phạm vi này bên trong. Lập tức Âu Dương Minh Nguyệt tiện tay bố trí cái huyến trận, chín người tại huyến trận yểm hộ phía dưới. Dần dần từ mấy vạn trượng dưới không trung hàng, ẩn vào đến biển trong nước, đại lãnh chúa lại đem cái kia màu đen tàu cao tốc tế ra mọi người leo lên tàu cao tốc đã phía trước đã bị ma quân chiếm cứ muốn lặng yên không một tiếng động tiếp cận thiên tri cuối cùng hay là từ đáy nước quá khứ càng thêm ổn thỏa đáy biển yên tĩnh cơ hồ tất cả động vật biển cùng loài cá đều chạy tinh quang ma đạo đại quân uy áp cũng không phải nói đùa gần nửa canh giờ trôi qua khoác suy một tiếng tiếng nước chảy tàu cao tốc lân cận một trận gợn sóng dập dờn thiên diệu tiên tử thon dài uyển chuyển dáng người hiển hiện ra trong tay còn đang nắm một cái ma nhân kia ma nhân tay dài chân dài thân thể cực đại xa so thiên diệu tiên tử muốn tráng kiện được nhiều bị nàng tiêm tiêm tố thủ nhất trong tay lại mảy may đều không lộ vẻ đột ngột càng không lộ vẻ buồn cười hết thảy đều là như vậy đương nhiên vóc người này to lớn ma nhân từ khí thức trên thân ba động đến xem có cái này nguyên anh sơ kỳ tả hữu cảnh giới bóng người lóe lên thiên diệu tiên tử leo lên tàu cao tốc tiện tay ném đi đem kia lớn lên ma nhân ném tới Âu Dương Minh Nguyệt dưới chân, liền là hướng tiêu phàm bên người một chạm, không nói một lời. Nhìn ra được, thiên diệu tiên tử vẫn chưa đối với người này tiến hành siêu hồn, nàng làm như thế, kỳ thật cũng là từ tránh hiểm nghi nghi muốn siêu hồn, chính các ngươi lục soát. Dạng này, các ngươi đạt được đều là trực tiếp tin tức, là đúng hay sai, đều không trách được trên đầu ta, ta nhưng không có tận lực lừa gạt các ngươi. Thiên diệu tiên tử tâm tư, nhất quán kín đáo, Âu Dương Minh Nguyệt không chút do dự, duỗi tay ra, liền đem kia ma nhân câu đi qua, tiêm tiêm tố thủ lập tức đặt tại hắn trên đỉnh đầu. Bình thường thu hồn chi thuật, sẽ tạo thành bị siêu hồn người cực độ thống khổ, đồng thời thần thức sẽ thật lớn bị hao tổn, siêu hồn qua đi, không chết cũng tàn phế phế. Âu Dương Minh Nguyệt siêu hồn thuật, nhưng không thấy tàn nhẫn như vậy, kia lớn lên ma nhân từ đầu đến cuối sắc mặt bình tĩnh, hồn mê bất tỉnh, phảng phất ngủ, không có chút nào bị siêu hồn thống khổ. Một lát sau, ừng ực một tiếng, đem kia ma nhân ném đang tàu cao tốc bong tàu bên trên, lại không để ý tới, ánh mắt tại trên mặt mọi người quét qua, bình tĩnh nói, có ngộ linh kỳ tu sĩ tại A. Dù là mọi người tại chỗ đều đều kiến thức rộng rãi, không có một cái gan tiểu sợ phiền phức hạng người, nghe tới Âu Dương Minh Nguyệt câu nói này, hay là kinh hãi, sắc mặt lập tức biến. Quả nhiên có ngộ linh kỳ cao nhân tỏa chấn, vị này ngộ linh kỳ tu sĩ, tựa như là bọn hắn một bộ tộc lão tổ tông, được xưng là nghiễm lực lão tổ, là chỉ huy nhóm đầu tiên ma đại quân người đại thủ lĩnh người này hiện ở nơi nào. Lập tức liền có người truy vấn, đây mới là nhất cần phải hiểu rõ, nếu như này người đã theo đại quân cùng một chỗ, hướng về phía trước xuất phát, vậy liền không cần phải lo lắng. Không có ngộ linh kỳ tu sĩ tỏa chấn, kể bên này dù coi như có lại nhiều đê dai ma nhân ma thú, đối với bọn hắn tạo thành không là cái gì tính thực chất uy hiếp. Không biết Âu Dương Minh Nguyệt trả lời chắc chắn cực kỳ đơn giản. Chỉ là một tên nguyên anh sơ kỳ ma tu, không rõ ràng ngộ linh kỳ lão tổ tông hành tung cũng là chính hợp tình hợp lý thế nhưng là không có cách nào xác định vị này ngộ linh kỳ nhiễm lực lão tổ hạ lạc bước kế tiếp nên làm như thế nào hành động đoàn vô luận như thế nào đều phải đi chân trời nhìn một chút thúy phu nhân nhẹ nói thần sắc cực kỳ kiên nghị đã quẻ tượng chỉ dẫn là thiên tri cuối cùng vậy khẳng định muốn đi bắc minh cực điểm nhìn xem có thể có được cái gì tiến một bước chỉ dẫn mà dưới mắt bắc minh cực điểm chính là kia cự đại không gian thông đạo chính trung tâm. Làm sao vượt qua, Huệ Thiên Hào hỏi ngược lại, ngữ khí hơi có chút bất thiện. Mặc dù Âu Dương Minh Nguyệt đồng ý Hắc Nguyên ba đại lãnh chúa cùng một chỗ tham dự lần này tầm bảo hành động, lại không có nghĩa là Huệ Thiên Hào đối này không có ý kiến. Trên thực tế, hắn ý kiến lớn đi, bất kể nói thế nào, lúc trước kia ba mảnh không chọn vẹn ngọc bài, là hắn cùng thiên diệu tiên tử bọn người trải qua gian khổ tìm tới, bây giờ hắn đường đường Huệ Môn chủ lại kém chút biến thành vì tùng, cho dù tìm tới Thiên Hương Ngọc Lộ, chỉ sợ hắn chưa hẳn liền có thể phân đến một phần. Không hề nghi ngờ, cực điểm phụ cận giờ phút này sớm đã đề phòng xâm nghiêm, muốn vô thanh vô tức lấn đi vào, độ khó rất lớn. Từ dưới nước đi đại lãnh chúa liếc huệ Thiên Hào một chút, nói: Ngày bình thường có rất ít người tới đây, những ngày ma nhân nhìn qua đề phòng xâm nghiêm, trên thực tế khẳng định có lỗ thủng, mà lại bọn hắn lực chú ý bình thường đều sẽ đặt tại không chung, đối dưới nước đồng dạng đều sẽ không đa trọng xem. Mà lại, muốn cảnh giới mấy ngàn trượng sâu đáy nước, những cái kia đê dai ma nhân căn bản là lực có chưa đến. Bọn hắn cũng chưa chắc có nhiều như vậy cao dai ma nhân có thể chuyên môn nhìn chầm chầm đáy nước cho nên từ đáy nước đi vào, sẽ không quá khó khăn. Tung coi như chúng ta đột phá bọn hắn dưới đáy nước bày ra cấm chế, lại muốn như thế nào tiếp cận kia không gian thông đạo. Huệ Thiên Hào nhẹ hừ một tiếng, tiếp tục cật hỏi. Liền như vậy nghênh ngang tiến lên, chỉ sợ trong khoảnh khắc liền sẽ lâm vào trùng điệp trong vòng vây có thể giả trang bọn hắn lần này, lại là thiên diệu tiên tử trả lời Huệ Thiên Hào, bất quá thiên diệu tiên tử ánh mắt, lại mảy may đều không có mang qua hắn. Loại kiêm miệt thị cùng khinh thường, tràn tại nói đồng hồ. Hỗn nguyên thượng nhân nói, mặc dù thiên diệu cung thuật dịch dung thần bí vô song, nhưng mà lại đi đâu tìm kiếm nhiều như vậy cao dai ma thú nội đan. Thiên diệu tiên tử vừa rồi giả mạo ma nhân, chính là lâm thời nuốt hóa hình hậu kỳ đại ma tôn nội đan, lúc này mới có thể kích phát ra như vậy tinh thuần ma khí, lừa qua cái khác ma nhân thần niệm điều tra. Bây giờ bọn hắn có 10 người, muốn một hơi lại diệt sát 9 tên Nguyên Anh Kỳ trở lên ma nhân hoặc là ma thú, như vậy nhất định nhưng sẽ khiến sóng to gió lớn, vô cùng có khả năng đem vị kia nhiễm lực lão tổ kinh động. Ở đây bị một tên ngộ linh kỳ lão tổ để mắt tới, đừng bảo là bọn hắn tầm bảo hành động lập tức liền sẽ chết hiểu, chỉ sợ còn chưa hẳn có thể thuận lợi thoát thân, làm không tốt còn muốn vứt xuống mấy cái tính mạng ở đây. Không nhất định cần muốn cao dai ma thú nội đan, chỉ cần có trong kim đan hậu kỳ cảnh giới. Liền đủ mọi người nghe xong, lập tức nhao nhao hai mắt tỏa sáng. Nguyên Anh kỳ trở lên cao dai ma thú, muốn một hơi bắt xiết chín tên, kia là khả năng không lớn, trong kim đan hậu kỳ đê dai ma thú cùng ma nhân. Lại là nhiều vô số kể, đừng bảo là thần không biết quỷ không hay bắt xiết chín tên, coi như tăng gấp đôi nữa, cũng tuyệt đối có biện pháp trong khoảng thời gian ngắn sẽ không bại lộ tại đến trăm vạn mà tính trong ma quân bỗng nhiên mất tích chín tên trong kim đan hậu kỳ ma nhân ma thú thật giống như tại trong biển rộng ném vào một viên hòn đá nhỏ căn bản liền sẽ không kích thích bao lớn gợn sóng lập tức mang trưởng quỹ cùng tây môn ngạo bồi thiên diệu tiên tử đi ra ngựa đi bắt giết trong kim đan hậu kỳ ma thú mang trưởng quỹ thường xuyên ở các nơi tầm bảo cũng là dịch dung giả dạng hảo thủ về phần tây môn ngạo danh xương áo trắng của ma giết người vô số trên thân sát khí chi trọng ngay cả tuyệt đại đa số cao dai ma nhân đều mặc cảm. Dạng này người, vốn là tà ác vô so, trời sinh chính là tà ma bên trong một viên, chỉ cần hơi một kích phát thể nội tà ma sát khí, liền có thể tùy tiện giấu giếm được cao dai ma nhân thần niệm điều tra, tự nhiên mà vậy đem xem như đồng loại. Ba tên uy phong hiển hách nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ một cùng ra tay, bắt giết chín tên kim đan kỳ ma nhân ma thú, quả thực chính là dễ như trở bàn tay. Cũng không lâu lắm, thiên diệu tiên tử đám ba người liền nhẹ nhõm trở về tàu cao tốc, móc ra chín cái ma hạch. Mang trưởng quỹ nói, cái này thất dạ giới tu sĩ cùng chúng ta quả nhiên có chỗ khác biệt, dù coi như là ma người, cũng cùng ma thú đồng dạng có được ma hạch mọi người cũng tịnh không kỳ quái. Nếu là hai cái khác biệt sao diện, tu sĩ thân thể cấu tạo hơi có khác biệt, chính là đương nhiên. Lập tức thiên diệu tiên tử đem thiên diệu cung dịch dung giả dạng bí quyết, truyền thụ cho mọi người. Thiên diệu cung không hổ là lấy bằng môn tả đạo chứ danh 10.000 năm truyền thừa, thuật dịch dung có một không hai thiên hạ, Mặc dù thiên diệu tiên tử truyền thụ cho bọn hắn chính là nông cạn nhất ra Mao chi học, nghe tại trong tai mọi người cũng là cực kỳ tinh diệu. Mọi người ăn vào ma hạch, dựa theo thiên diệu tiên tử truyền thụ phương pháp, kích phát ma hạch bên trong ẩn chứa ma khí, nháy mắt liền đem bọn hắn ban đầu khí thức che che lại, hóa thành từng cái ma nhân. Tất cả mọi người đem tu vi của mình áp chế đến kim đan kỳ, chủ yếu là vì phối hợp ma hạch bản thân đẳng cấp. Bằng không, thể nội kích phát ra đến ma khí tối đa cũng chính là trong kim đan hậu kỳ tiêu chuẩn. Thực tế tu vi lại tại nguyên anh kỳ trở lên, chỉ sợ lập tức liền sẽ để lộ. Những cái kia cao giai ma nhân ma thú, nhưng đều không phải đèn đã cạn dầu. Thiên Diệu Tiên Tử đem Tam Thủ Ma Lang Ma Hạch trả lại cho Tiêu Phàm, để Tiêu Phàm toàn lực kích phát ma hạch bên trong ẩn chứa cường đại ma khí. Tiêu Phàm là một cái duy nhất tiếp tục bảo trì nguyên anh tu sĩ thân phận tầm bảo đoàn thành viên. Hóa hình hậu kỳ đại ma tôn ma hạch, đủ để che giấu hắn hạo nhiên chính khí. Dù là như thế, tiêu phàm hay là đem tu vi áp chế ở nguyên anh sơ kỳ cảnh giới, miễn quá mức làm người khác chú ý. Cứ như vậy, chỉ ít tại ma nhân ma thú trong mắt, tiêu phàm chính là đám người này thủ lĩnh. Đem tam thủ ma lang ma hạch giao cho tiêu phàm, cũng không phải thiên diệu tiên tử đối với hắn đặc biệt chiếu cố, mấu chốt còn tại ở, tiêu phàm tu luyện hạo nhiên chính khí, thực tế quá mức quang minh lẫm liệt, không hổ là nam châu đại lục ngàn năm trước chính đạo thứ nhất truyền thừa. Những cái kia đề dai ma thú ma hạch, căn bản liền áp chế cường đại như vậy hạo nhiên chính khí, rất dễ dàng lộ hãm. Thật muốn như thế, coi như phí công nhọc sức, một tên nguyên anh sơ kỳ ma tu, mang theo mấy tên kim đan kỳ môn nhân đệ tử, là bình thường phải không thể lại bình thường tổ hợp, chắc hẳn có thể giấu giếm được cái khác ma nhân ma thú điều tra. Dịch dung giả dạng hoàn tất, đại lãnh chúa dưới chân nhẹ nhàng dừng lại, màu đen tàu cao tốc cấp tốc lặn xuống, không lâu sau đó, liền đến dưới nước hai hơn nghìn trượng chi sâu. Tại dạng này biển sâu, trên mặt biển cấm chế chi lực đã không cảm ứng được, như là đại lãnh chúa phân tích như thế, mà quân đối đáy nước phong tỏa, rất không đúng chỗ. Tàu cao tốc vì tiện tránh đi cao dài ma nhân đối đáy nước chỗ sâu thần niệm điều tra, trực tiếp hướng lên trời chi cuối cùng đẩy tiến vào. Mặc dù bọn hắn vì bảo trì hành động tuyệt mật tính, tận lực khống chế trong nước tốc độ bay, tàu cao tốc trước tiến vào vẫn như cũ cực kỳ mau lẹ, không bao lâu, liền đến cực bắc đảo. Căn cứ hải đồ biểu hiện, nơi này chính là trong truyền thuyết Bắc Minh Biển cả chỗ sâu thượng cổ cấm địa, Nam Châu đại lục cực Bắc. Có chút y tứ, tàu cao tốc vừa mới chống đỡ gần cực Bắc đảo, Thúy Phu Nhân liền song nghi một dương, hiện lên một vòng vẻ mừng rỡ, tự lầm bẩm nói. Ngay tại vừa rồi, nàng cảm ứng được quẻ tượng chỉ dẫn. Đủ để chứng minh, quyết sách của bọn họ là chính xác, phương hướng cũng hết sức chính xác. Quẻ tượng chỉ dẫn kết quả, quả thật liền rơi vào cái này cực Bắc ở trên đảo. Âu Dương Minh Nguyệt, Tiêu Phàm, hỗn nguyên thượng nhân thậm chí thần toán tử, cũng đều được thần bí quẻ tượng chỉ dẫn. Mọi người không khỏi tinh thần đại chấn, cẩn thận từng ly từng tí từng điều tra mặt nước tình hình về sau, xác định không có cái gì dị thường, tàu cao tốc mới chậm rãi từ đáy nước ló đầu ra đến, lập tức biến mất không thấy gì nữa, bị đại lãnh chúa thu vào, một nhóm 10 người riêng phần mình điều khiển độn quang, hướng nơi xa thẳng mút trời không gian thông đạo chậm rãi phi độn quá khứ. Mặc dù ma quân đến trăm vạn mà tính lại cũng khó có thể thật đem cái này cực bắc đảo lấy bức tường người bao vây lại, cấm chỉ bất luận cái gì vật sống tiến vào. Cái này tầm bảo đoàn 10 người, bao quát tiêu phàm ở bên trong, liền không có ai là đồ đần, từng cái tinh khôn rất, kinh nghiệm nhất là phong phú, thường thường ma quân đội tuần tra cùng cái khác tu sĩ cấp cao phát giác đáy biển hơi có dị thường, vội vã vừa qua đến điều tra, đều từ tiêu phàm dễ như trở bàn tay ứng phó quá khứ. Cảm nhận được tiêu phàm bọn người trên thân như vậy thuần khiết ma đạo khí tức, đội tuần tra cùng tu sĩ cấp cao liền lập tức bỏ chạy, lại không dây dưa. Chỉ có tại một chỗ tương đối vắng vẻ chỗ, đón đầu đụng tới một tiểu đội tuần tra ma quân, người cầm đầu chính là một tên kim đan hậu kỳ ma tu, xuất lĩnh lấy mấy kim đan sơ kỳ trung kỳ đồng liêu, tên kia kim đan hậu kỳ ma tu cũng là tai tinh cao chiếu, vận rủi vào đầu, thế mà ma xui quỷ khiến tiến lên đây hỏi thăm, xin hỏi tiền bối là môn nào phái nào ma tôn. Lệ thuộc vào vị nào đại ma tôn dưới trướng, vì sao đến chỗ này, Thái độ mặc dù 10 điểm kính cần khách khí, trong giọng nói lại không khỏi mang theo một chút nghi hoặc, nhưng cũng không có cái gì hoài nghi. Cái này mấy tên ma tu có nằm mơ cũng chẳng ngờ, tại cái này hạch tâm địa vực, còn sẽ đụng phải toa ma giới tu sĩ. Kết quả không đợi Tiêu Phàm mở miệng giải thích, áo trắng cuồng Ma Tây môn ngạo liền xuất thủ. Lấy đường đường hậu kỳ đại tu sĩ chi tôn, đối phó chỉ là mấy tên tu sĩ kim đan, tự nhiên là giơ tay liền diệt sát phải sạch sẽ, ngay cả quỷ ảnh tử đều chưa từng rời khỏi một cái chỉ có kia kim đan hậu kỳ ma tu, lưu lại một cái mạng. Đây cũng không phải là tây môn ngạo hạ thủ lưu tình, mà là muốn đối hắn thi triển siêu hồn chi pháp. Sau một lát, tên này ma tu liền thất khiếu chảy máu, mềm nhũn co quắp ngã xuống đất, đã hôn mê. Tây môn ngạo siêu hồn chi pháp, nhưng so Âu Dương Minh Nguyệt bá đạo nhiều, căn bản liền không có cân nhắc qua bị siêu hồn người chết sống. Trên thực tế, tây môn ngạo cũng không có ý định để hắn sống sót, lật tay một cái, thất khiếu chảy máu ma tu liền tại to lớn cự lực phía dưới, thì cốt thành bùn, hóa thành cho tàn. Tên này kim đan ma tu cấp bậc không cao, bất quá tại hạch tâm địa vực tuần tra, nhiều ít vẫn là biết được một chút tình báo. Siêu hồn về sau, cơ bản đối vùng này đội tuần tra riêng phần mình phụ trách khu vực, tuần tra khoảng cách cùng thời gian, đều rõ như lòng bàn tay. Thế là một đoàn người tiếp tục hướng phía trước, ở giữa quả nhiên rất nhẹ nhàng tránh đi những cái kia càng ngày càng tấp nập xuất hiện đội tuần tra, rất nhanh liền chống đỡ gần cực điểm không gian ba động càng thêm mãnh liệt vô so. Âu Dương Minh Nguyệt, Tiêu Phàm, Hỗn Nguyên Thượng Nhân, Thúy Phu người trên mặt đều lộ ra ý mừng rỡ, cũng tràn đầy mong mỏi chi tình. Chỉ có thần toán tử trên mặt không có bao nhiêu biểu lộ. Bọn hắn càng ngày càng rõ ràng cảm ứng được, một nhóm đã cực kỳ tiếp cận quẻ tượng chỉ dẫn chỗ. Bất quá, ngoài ý muốn cũng vào lúc này phát sinh. Audio điện tử võ tấn bền. Đạo hữu xin dừng bước, một cái âm lãnh thanh âm, bỗng nhiên vang lên, tiêu phàm liền là đè lại độn quang, phía bên trái bên cạnh nhìn lại, theo sát phía sau hắn thiên diệu tiên tử, Âu Dương Minh Nguyệt bọn người, cũng cùng nhau dừng chân lại. Bên trái, một tên dáng người thon gầy ma nhân, mang theo ba tên tùy tùng, hướng bên này kích xạ mà tới. Tên này ma nhân tướng mạo quái dị, xấu xí không chịu nổi, nhưng trên thân lại lộ ra nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ linh áp, chỉ là cảm giác lần trước người bất quá vừa mới đặt chân nguyên anh hậu kỳ, ngay cả cảnh giới đều không có vững chắc phía sau hắn ba tên tùy tùng, có một tên là Nguyên Anh Sơ Kỳ Cảnh Giới, khác hai tên thì là Kim Đan Kỳ Đệ Tử, cùng cái này thon gầy ma nhân đồng dạng, tướng mạo quái dị xấu xí, không thể nghi ngờ bọn hắn đều là cùng một chủng tộc. Tiêu phàm hai tay ôm quyền, mỉm cười nói, gặp qua đại ma tôn. Trải qua hai lần siêu hồn, bọn hắn đối thất giả dạ giới nhóm này tiền trạm đại quân tổ chức kết cấu, ít nhiều có chút hiểu rõ. Phàm là tu vi đạt đến tại nguyên anh hậu kỳ cảnh giới ma nhân, đều bị tôn xưng là đại ma tôn. Đại ma tôn hơi gật đầu, xem như đáp lễ, như dao sắc bén ánh mắt, tại trên mặt mọi người một quét qua qua, âm lãnh mà hỏi thăm, đạo hữu rất là lạ mặt, xin hỏi đạo hữu họ gì đại danh, lệ thuộc vào vị nào đại ma tôn dưới trướng. Tiêu phàm cười cười, nói, đại ma tôn chẳng lẽ đối tại hạ có cái gì hoài nghi a? À? Thon gầy ma nhân cười hắc hắc, nói, đạo hữu thuật dịch dung, cũng coi là rất cao minh, đáng tiếc người thuật dịch dung của mình mặc dù không có sơ hở gì, người mấy vị này đồng bạn, lại lộ ra sơ hở, giả mạo thạch mỗ tộc nhân, nhưng không dễ dàng như vậy. Nói, mắt ánh sáng ngay tại Huệ Thiên Hào đám người trên mặt lần nữa khẽ quét mà qua. Tiêu phàm có chút nhíu mày, thiên diệu cung thuật dịch dung cố nhiên thần diệu vô so, thay vào đó một nhóm người bản thân tu vi thực tế quá cao, cứ việc cưỡng ép áp chế tự thân tu vi, thật gặp ngay phải cùng một chủng tộc cao dai ma nhân, nhưng như cũng không khỏi lộ ra chân ngựa. Mà lại, thiên diệu tiên tử cho hắn dịch dung giả dạng thời điểm, cơ hồ không có thay đổi dung mạo của hắn, chỉ là cải biến khí tức. Thực tế là quá tuấn tú một cái ma nhân, khả năng thiên diệu tiên tử cũng không nguyện ý nhìn xem người yêu của mình biến thành loại kia hình thù kỳ quái ma người bộ dáng, trong tiềm thức liền để tiêu phàm bảo trì lúc đầu anh tuấn bề ngoài. Dạng này không lộ ra chân ngựa mới là lạ, cổ tịch bên trên ghi chép, tại các người toa ma giới, có cái gọi là động vật biển thợ săn. Xem ra các ngươi chính là, các ngươi là mình ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói vẫn là phải vốn đại ma tôn thân tự xuất thủ. Hắc hắc, muốn vàng thao lẫn lộn, bằng các ngươi chút tu vi ấy, kia còn kém xa lắm đâu thon gầy ma nhân cười lạnh nói, hai tay chắc ở sau lưng, thần sắc ngạo nghế. Tựa hồ căn bản liền không sợ tiêu phàm bọn người phản kháng. Ngược lại cũng không trách người này khinh thường, dù sao nơi này đã xâm nhập ma nhân hạch tâm trọng địa, bốn phía khắp nơi đều là thành quần kết đội ma nhân cùng ma thú, trong đó không ít hay là cao dai ma nhân ma thú, tiêu phàm cùng chỉ là hơn 10 người. Ở đây quả thực chính là giọt nước trong biển cả, chỉ cần bên này vừa có động tính, lập tức liền sẽ có vô số ma nhân ma thú chen chúc mà tới lại nói hắn cũng chỉ là nhìn ra giả trang tộc khác người huệ thiên hào đám người sơ hở lại mảy may đều chưa từng nhìn ra mấy vị này kỳ thật đã áp chế mình chân thực cảnh giới nếu hắn có thể nhìn ra được chỉ sợ liền sẽ không như thế lỗ mãng giết hắn một cái thanh lãnh thanh âm bỗng nhiên vang lên chính là âu dương minh nguyệt cơ hồ là trong nháy mắt mấy đạo cường đại đến thực điểm khí thức khủng bố bỗng nhiên bộc phát cái gì thon gầy ma nhân lúc này mới phát giác tình hình không đúng, lại nơi nào còn kịp làm ra phản ứng. Đừng bảo là hắn chỉ là một cái khó khăn lắm tiến dai không bao lâu hậu kỳ đại ma tôn, liền xem như những cái kia thành danh đã lâu, cảnh giới vững chắc nguyên anh hậu kỳ ma nhân, gặp tình hình như vậy, cũng là đường chết một đầu, kết quả không có bất kỳ cái gì lo lắng. Thon gầy ma nhân tính cả hắn ba tên tùy tùng, cũng còn không có lấy lại tinh thần, liền điều xấu trước mắt, tiếng sét đánh bên trong, tại chỗ liền oanh thành bột mịn ngay cả nửa phân kháng cự chi lực đều không có. Âu Dương Minh Nguyệt làm tay khẽ vẫy, liền đem một cái màu đen chữ vật vòng tay nắm ở trong tay, thần niệm khẽ động, một mảnh tàn khuyết không đầy đủ ngọc bài, bắn ra. Địa đồ, mấy người khác lập tức lấy làm kinh hãi, tinh thần đại chấn. Mảnh này tàn khuyết không đầy đủ ngọc bài, mỗi người bọn họ đều rất quen thuộc, đúng là bọn họ đã từng thấy qua, tìm kiếm thiên hương ngọc lộ địa đồ tàn phiến. Đồng dạng ngọc bài, Âu Dương Minh Nguyệt trên thân còn có ba mảnh là thiên diệu tiên tử huệ thiên hào bọn người lần trước tại rời cái này cách đó không xa hòn đảo bên trên tìm tới lại không nghĩ tới vậy mà lại từ tên này hậu kỳ đại ma tôn chữ vật vòng tay bên trong lục soát mảnh thứ bốn địa đồ khó trách quẻ tượng chỉ dẫn để cho bọn họ tới đến nơi đây lại không biết ngọc bài này là sớm đã bị thon gầy ma nhân cất giữ tại chữ vật vòng tay bên trong hay là từ thất dạ giới đến chỗ này về sau vô ý ở giữa đạt được nếu như là cái trước lời nói sự tình liền trở nên cực kỳ phức tạp bởi vì kia mang ý nghĩa, thiên hương ngọc lộ rất có thể giấu ở thất dạ giới, mà không phải tại toa ma giới. Chỉ tiếc, tên này thon gầy ma người đã thần hồn câu diệt, hóa thành cho tàn, coi như nghĩ còn muốn hỏi hắn, cũng không có khả năng. Nghĩ phải hiểu rõ chân tướng, chỉ có thể tiếp tục đi tới đích. Âu Dương Minh Nguyệt ống tay áo lắp một cái, mình chữ vật vòng tay bên trong lại bay ra ba mảnh ngọc bài, tại không trung hình chiếu ra nửa bức bản đồ, lại cùng mảnh thứ bốn ngọc bài bên trong khắc họa đồ hình đặt chung một chỗ, lại phát hiện giữa hai bên tựa hồ cũng không thể rất tốt ghép lại cùng một chỗ. Cái này mảnh thứ bốn ngọc bài bên trong khắc họa là một bức độc lập địa đồ. Hoặc là, cũng là cả bức bản đồ bên trong một bộ phân, chỉ là cùng phía trước ba mảnh ngọc bài bên trong khắc họa địa đồ dính liền không được, ở giữa còn thiếu cái khác ngọc bài. Đây là có chuyện gì? Mấy người song mi nhau, thật vất vả lại tới đây, đoạt thức ăn trước miệng cọp, đạt được một mảnh ngọc bài, lại như trước vẫn là một bức không đầu không đuôi không trọn vẹn địa đồ, vừa mới đạt được ngọc bài lúc hưng phấn, lập tức liền bị phiền muộn thay thế. Bên này toa diệt sát một tên hậu kỳ đại ma tôn, cứ việc Âu Dương Minh Nguyệt bọn người xuất thủ mau lẹ vô so, vẫn như cũng không thể tránh khỏi náo ra cực động tĩnh lớn, sớm đã kinh động bốn phía ma nhân ma thú, nhao nhao hướng bên này tuôn đi qua, nhưng lại nhao nhao ở phía xa không hẹn mà cùng dừng lại bước chân, từng cái mặt lộ vẻ sợ hãi, không dám đến gần nữa. ròng giã chín tên hậu kỳ đại tu sĩ ở đây, kia khủng bố vô so linh áp, khiến bất luận cái gì ma nhân ma thú đều chùn bước. Rất rõ ràng, lúc này ai cái thứ nhất tiến lên, ai liền chết không có chỗ chôn Không thấy được thạch đại ma tôn đều không có bất kỳ cái gì sức lực chống đỡ, tại chỗ bị diệt sát. Đối bốn phía nhau nhau vào tới ma nhân ma thú, Âu Dương Minh Nguyệt bọn người ngay cả chính mắt cũng không từng nhìn lên một cái. Như là đã lộ bộ dạng, kia cũng không có cái gì đáng sợ. Cùng các loại, cái này bức bản đồ, giống như có chút đặc biệt. Mang trưởng quỹ chợt nói, trong mắt phóng xạ ra dị dạng quang trạch. Có cái gì đặc biệt, mọi người chẳng lẽ không có cảm thấy, cái này bức bản đồ, miêu tả chính là dưới mắt cái này chân trời tình hình A. Nhìn, ở giữa cái này cái điểm đỏ, đúng lúc là không gian thông đạo vị trí mang trưởng quý rũi ra ngón tay, chỉ hướng trong địa đồ một cái điểm đỏ, kia cái điểm đỏ thậm chí còn đang nhấp nháy lấy yếu ớt quang trạch, tựa hồ là một loại nào đó nhắc nhở. Nói đến tầm bảo, hắn có thể là một trong người đi đường, kinh nghiệm phong phú nhất. Các loại tầm bảo đồ hắn tiếp xúc phải cũng nhiều nhất trải qua này nhắc nhở tất cả mọi người lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thần sắc đúng giống như thật miêu tả chính là tình hình nơi này mọi người quan sát đến địa đồ lại đưa mắt nhìn quanh phát hiện mang trưởng quỹ nói quả nhiên có đạo lý kia điểm đỏ đối ứng chính là không gian thông đạo vị trí điểm đỏ giờ phút này còn tại có chút lóe sáng không phải là có chỉ dẫn bất quá kia không gian thông đạo giờ phút này hay là một cái đơn hướng thông nói bọn hắn ở trên không thời điểm liền thấy rất rõ ràng, không gian thông đạo bên cạnh, có không ít ma nhân ngay tại bận rộn tiến hành bố trí. Đoán chừng là bày trận ra cố cái này không gian thông đạo, đồng thời còn muốn cải biến không gian thông đạo đơn hướng thuộc tính. Một cái đơn hướng không gian thông đạo, nhưng không tiện trèo chống đem càng ngày càng kịch liệt giao diện đại chiến. Mặc kệ như thế nào, trước qua bên kia nhìn xem. Đại lãnh chúa quả quyết nói, hắc hắc, thật to gan, đúng lúc này, một thanh âm ẩm vang vang lên, như là sấm rền, tại thiên không cuồn cuộn mà qua, tràn đầy vô tận uy áp chi khí. Thậm chí ngay cả tiêu phàm đều cảm thấy chấn động trong lòng. Từ khi đặt chân tu chân giới về sau, hắn còn chưa hề cảm thụ qua khủng bố như vậy uy áp mạnh mẽ. Sớm đã tại bọn hắn bốn phía tụ tập một vòng lại một vòng ma nhân ma thú, lập tức nhao nhao quỳ dạp xuống đất, một chút cấp bậc hơi thấp ma nhân ma thú, đồng thời nhìn trời cúng bái, miệng nói lão tổ, cao giai ma nhân cũng không người làm lễ, không dám có chút bất kính chi ý, Nhiễm lực lão tổ, mọi người cơ hồ là cùng một thời gian, trong đầu toát ra như thế một cái tên, đều đều biến sắc. Trừ vị này thất dạ giới tiên phong đại tướng nhiễm lực lão tổ, lại không ai có thể cho bọn hắn tạo thành dạng này uy áp. Tiêu phàm đáy mắt lục mang lấp lánh, hướng xa xa chân trời nhìn lại, chỉ thấy trên trời cao, mây đen cuồn cuộn, trong mây đen, đứng vững một tên tuổi già ma nhân, mặt mũi tràn đầy uy nghiêm chi sắc, ánh mắt sáng ngời, sau lưng đi theo mấy tên cao dai ma nhân. Ở đây, dám giết ta môn nhân, các người quả nhiên là to gan lớn mật. Oanh thanh âm ủng ủng, vang lên lần nữa, theo mây đen tới gần, uy áp chi khí càng lắm. Nguyên lai like kia họ thạch hậu kỳ đại ma tôn là nghiễm lực lão tổ môn nhân đệ tử, khó trách như vậy ngạo khí. Chỉ tiếc, đụng tới mấy cái lăng đầu thanh, chưa từng hỏi sư phụ ngươi là vị nào, mảy may không theo quy củ ra bài, dù coi như thạch mỗ chỗ dựa lại cứng rắn, cũng chết sạch sẽ. Sắc mặt của mọi người đều trở nên cực kỳ khó coi. Tại ma đại quân người trùng điệp trong vòng vây, đối mặt một tên mộ linh kỳ lão tổ, muốn bình yên thoát thân, cơ hồ chính là mơ mộng hão huyền. Ánh mắt của mọi người đồng loạt rơi vào Âu Dương Minh Nguyệt trên mặt. Lúc này, dù sao cũng phải có người cầm cái chủ ý. Mặc kệ chủ ý này là tốt là xấu, dù sao cũng tốt hơn không ai làm chủ. Ngay cả đại lãnh chúa đều không ngoại lệ, cũng không phải đại lãnh chúa cảm thấy Âu Dương Minh Nguyệt cao hơn chính mình minh, mà là hắn biết rõ, tại cái này quan trọng trước mắt, muốn sống sót, đầu vừa muốn gấp chính là quyền chuyên một nếu như đồng thời có hai người ra lệnh kết quả chính là mọi người không biết làm thế nào cuối cùng một cái đều chạy không thoát đi không gian thông đạo đây chính là âu dương minh nguyệt làm ra quyết định đi không gian thông đạo thế nhưng là kia là đơn hướng thông nói lập tức liền có người đưa ra chất vấn nhưng mà âu dương minh nguyệt động tác kế tiếp để mỗi người đều cảm thấy ngoài ý muốn tóc trắng đại trưởng lão uyển chuyển thân thể nhoáng một cái thoáng qua liền đến tiêu phàm bên người tiêm tiêm làm rỗi tay ra trong chốc lát liền chế trụ tiêu phàm mạch môn. Tiêu phàm chỉ cảm thấy mùi thơm xông vào mũi, lập tức liền mạch môn siết chặt, đã bị Âu Dương Minh Nguyệt một mực chế trụ, không thể động đậy. Ngay tại tất cả mọi người kinh ngạc không thôi thời điểm, bóng đen lóe lên, thiên diệu tiên tử không chút do dự hướng Âu Dương Minh Nguyệt xuất thủ. Huệ Thiên hào hừ lạnh một tiếng, đâm nghiêng bên trong một trường đánh ra, ngăn trở thiên diệu tiên tử. Mặc dù hắn cũng không hiểu vì cái gì Âu Dương Minh Nguyệt lúc này muốn đối tiêu phàm hạ thủ, lại rất rõ ràng chính mình chỗ chức trách. Mặc kệ hắn ở sâu trong nội tâm nghĩ thế nào, chỉ ít ở đây phiên tầm bảo hành động bên trong, hắn cùng Âu Dương Minh Nguyệt nhất định phải bảo trì nhất trí. Nếu không, tại đám này như lang như hổ ra hỏa bên trong, hắn cũng không chiếm bất kỳ ưu thế nào. Tiêu phàm ngược lại là rất bình tĩnh, cũng không dễ dụa. Bị Âu Dương Minh Nguyệt dạng này một cùng một đại cao thủ chế trụ mạch môn, dù hắn bản lĩnh thông thiên, cũng dễ dụa không được. Tất cả dừng tay, Âu Dương Minh Nguyệt một tiếng gào to không muốn chết liền lập tức theo ta đi một lời chưa tất, mây đen cuồn cuộn đã đến phụ cận. Âu Dương Minh Nguyệt một tay chụp lấy tiêu phàm mạch môn, dưới chân độn quang cùng một chỗ, liền hướng không gian thông đạo bên kia kích bắn đi, cổ tay khẽ đảo, một mặt cổ phát hình bát giác hương đồng nổi lên. Tiêu phàm chỉ cảm thấy một cỗ trí dương lôi điện uy áp đập vào mặt, nháy mắt toàn thân khô nóng khó nhịn. Hạo Dương bảo kính Tiêu Phàm đã từng thấy qua Âu Dương Minh Nguyệt thúc đẩy món trí bảo này diệt sát mấy chục ngàn ma thú tình hình, từ cái này bảo kính bên trên lộ ra khí thức đến xem, đã siêu việt pháp bảo cực phẩm phạm trù. Đây là một kiện phỏng chế thông huyền linh bảo. Âu Dương Minh Nguyệt tay phải nhẹ nhàng điểm một cái kia mặt cổ phát bát giác hương đồng, lập tức phích lịch chi tiếng nổ lớn, vô số kim sắc lôi điện, bỗng nhiên lấp lánh mà ra, dù coi như tiêu phạm tu luyện qua thiên nhãn thần thông, trong chấp nhoáng này cũng cảm thấy phải đầy dẫy kim sắc, lóa mắt lóa mắt. Nguyên bản bị chấn trụ, ở phía xa quan sát không dám đến gần ma nhân các ma thú, tựa hồ nhận một loại nào đó thúc giục bắt đầu liều lĩnh vào tới bên này, ầm vang một tiếng thật lớn, vô số đạo kim sắc lôi điện tật bổ mà ra, tiêu phàm lại một lần nữa khoảng cách gần kiến thức đến Âu Dương Minh Nguyệt thúc đẩy hạo dương bảo kính uy lực. Quả nhiên là hoành tảo thiên quân, người chúng chết ngay lập tức. Tiếng sét đánh bên trong, vô số ma nhân ma thú bị kim sắc lôi điện oanh thành bột mịn. Không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản được, trong đó không ít cao giai ma nhân ma thú, cũng vẻn vẹn chỉ là tại kim sắc lôi điện giáng lâm nháy mắt, vội vàng né tránh, miễn cưỡng tự vệ. Về phần nói ngạnh giang, kia là nghĩ cũng không dám nghĩ. Một cái thông đạo, nháy mắt bị thanh lý ra. Sư tỷ thật muốn đồng quy vu tận sao. Huệ thiên hào để qua thiên diệu tiên tử công kích, quát. Dưới chân lại là không ngừng chút nào, theo sát Âu Dương Minh Nguyệt, hướng không gian thông đạo bên kia phóng đi. Lúc này, ai đều không thể phán đoán Âu Dương Minh Nguyệt quyết định này có chính xác không, nhưng có một chút lại là có thể khẳng định hãm sâu trùng vây, chiều ôm thành một đoàn bên ngoài, lại không có tốt hơn mạng sống chi pháp. Mắt thấy Âu Dương Minh Nguyệt cũng không có tiến một bước ra hại tiêu phàm, thiên diệu tiên tử liền là dừng tay không công. Thân thể nhoáng một cái, cũng theo sát phía sau mà đi. Trong mây đen truyền đến nghiễm lực lão tổ phẫn nộ tiếng giống. Bốn phía ma nhân ma thú mặc dù gan chiến tâm kinh, nhưng nhiếp tại nghiễm lực lão tổ lửa giận, vẫn như cũng liều lĩnh vào tới bên này. Ý đồ cản trở, lúc này, chín tên hậu kỳ đại tu sĩ liên thủ xuất kích huy lực mới xem như chân chính hiển lộ ra. Trong lúc nhất thời, các loại pháp bảo nhau nhau bị tế ra, chi này chỉ có 10 người đội ngũ nhỏ hoàn toàn bị pháp bảo uy năng bao phủ nó dưới, bất kỳ cái gì ma nhân ma thú công kích. Đều đều không ngoại lệ bị cái này khủng bố vô so uy năng bắn ngược trở về, không có chút nào tác dụng. 9 người liên thủ nhất trí, hướng về phía trước oanh sát. Không có bất kỳ cái gì ma nhân ma thú có thể ngăn cản mảy may. Đối với phổ thông tu sĩ mà nói, một tên hậu kỳ đại tu sĩ đã là vô địch tồn tại, chớ đừng nói chi là chín tên đại tu sĩ đồng thời xuất thủ. Mà quân nhân số tuy nhiều, lại không thể cho Âu Dương Minh Nguyệt cùng người tạo thành người bất luận cái gì quấy nhiễu. Sau một lát, một đoàn người liền giết tới không gian thông đạo phụ cận, có thể cảm nhận được kia không gian thật lớn chi lực, chính đang không ngừng vặn vẹo, hướng bốn phía khuyết tán. Nguyên bản ngay tại hết sức chăm chú bố trí pháp trận thất giả giới ma nhân, nhao nhao tránh thoát một bên, dừng lại bày trận làm việc. Hư đây là đơn hướng thông nói, nhìn các người còn có thể chạy đi đâu. Không trung mây đen cực tốc hướng bên này tới gần, đảo mắt cũng đến không gian thông đạo phía trên, nhiễm lực lão tổ ở trên cao nhìn xuống quan sát mọi người, cười lạnh nói. Nhưng không có vội vã xuất thủ, rất rõ ràng, hắn sớm đã phát giác được Âu Dương Minh Nguyệt đám người thực lực, chín tên hậu kỳ đại tu sĩ cộng thêm một tên trung kỳ tu sĩ, thực tế không thể coi thường, hắn mặc dù là mộ linh kỳ lão tổ, muốn bằng lực lượng một người đối phó chín tên đại tu sĩ, cũng là quá cuồng vọng. Huống chi, trong đó còn có Âu Dương Minh Nguyệt cùng đại lãnh chúa dạng này chỉ nửa bước đã bước vào ngộ linh kỳ đỉnh tiêm đại tu sĩ. Cũng may những này toa ma giới tu sĩ đã thân hãm trùng vây, nhiễm lực lão tổ hoàn toàn không cần thiết tự thân xuất mã, chỉ cần điều động đại quân, đem bọn hắn một mực vây khốn, chờ bọn hắn chiến đến sức cùng lực kiệt thời điểm, nhiễm lực lão tổ lại tự mình xuất thủ, đem bọn hắn một một giải quyết chính là. Hơn ngàn vạn ma quân, hậu kỳ đại ma tôn cũng không phải số ít, chỉ là đem những này đại ma tôn hội tụ tới, cần một chút thời gian. Mắt thấy vô tận chân trời, có mấy đạo độn quang tới lúc gấp rút nhanh hướng bên này bay vụt mà đến, mỗi một đạo độn quang bên trong đều lộ ra kinh khủng linh áp. Một chút hậu kỳ đại ma tôn phải đến lão tổ triệu hoán, chính lấy tốc độ nhanh nhất, chạy về đằng này. Cách thông đạo còn có mấy chục trượng xa, nhưng không gian thật lớn chi lực, đã khiến mỗi người nhìn qua đều đang vặn vẹo. Bất quá làm một đầu có thể đại lượng chuyển vận nhân viên cự hình không gian thông đạo, tương đối mà nói, không gian chi lực là rất ổn định đều nghe kỹ, đã không đường có thể đi, chỉ có thể tiến vào không gian thông đạo đúng lúc này, đoàn người bên tai đều vang lên Âu Dương Minh Nguyệt truyền âm thanh âm. Đây là đơn hướng thông nói, Tây Môn Ngạo lập tức phản bác, ngữ khí hơi có chút tức hồn hền. Coi như tiến vào nhập không gian thông đạo, lại có thể thế nào? Cuối cùng còn không phải không chỗ có thể đi, chỉ có thể thúc thủ chịu trói. Thế nhưng là mọi người không nên quên, chúng ta nơi này còn có nhân tinh thông không gian chi thuật. Âu Dương Minh Nguyệt tỉnh táo nói, Học huyên ba lãnh chúa cùng thần toán tử không biết Âu Dương Minh Nguyệt nói tới ai, hỗn nguyên thượng nhân Huệ Thiên Hào bọn người lại rất rõ ràng. Huệ Thiên Hào giật nảy cả mình, kêu lên, đại trưởng lão chẳng lẽ cho rằng, tiêu mỗ có thể nghịch chuyển đầu này không gian thông đạo. Cái kia cũng quá không đáng tin cậy đi, coi như tiêu phàm hiểu sơ một chút không gian chi đạo ra mau, còn đã từng từ không gian vòng xoáy bên trong cứu qua một đầu sắp thành niên thanh toan nghe, cũng không có nghĩa là, hắn có bản lĩnh vạn vẹo khổng lồ như vậy giao diện không gian thông đạo đáy biển những cái kia cỡ nhỏ không gian vòng xoáy, tới khách quan, căn bản cũng không phải là một chuyện. Nghịch chuyển không gian thông đạo có lẽ làm không được, nhưng đảo loạn một chút, không khó lắm. Không gian chi lực, nguyên bản liền biến ảo khó lường, cực không ổn định. Chỉ cần tại thời cơ thích hợp thoảng qua thực hiện một chút ngoại lực, cũng đủ để cho không gian chi lực trở nên hỗn loạn. Tiêu phàm, là như thế này a à. Ngoài dữ liệu chính là, Âu Dương Minh Nguyệt lại còn trưng cầu một chút tiêu phàm ý kiến. Tiêu phàm từ tốn nói, giống như đại trưởng lão cũng không có cho ta cái khác lựa chọn. Âu Dương Minh Nguyệt chế trụ hắn mạch môn động tác này, đã nói rõ hết thảy. Mặc kệ hắn là phủ nhận cùng Âu Dương Minh Nguyệt có quan hệ không gian chi đạo lý luận, hắn đều phải thử một lần. Âu Dương Minh Nguyệt căn bản cũng không phải là thật đang trưng cầu ý kiến của hắn, mà là hướng hắn hạ đạt chỉ lệnh. Đại trưởng lão chẳng lẽ dự định một mực dạng này chế trụ tại hạ? Tiêu Phàm lập tức lạnh lùng hỏi, Âu Dương Minh Nguyệt nhìn hắn một cái, năm ngón tay buông lỏng, thu hồi lại mắt thấy chân trời độn quang cách nơi này càng ngày càng gần, tiêu phàm lại không trần chờ, tay trái bấm quyết, miệng lẩm bẩm, Tay phải không ngừng đang không chung vạch thành vòng tròn tử, một cái chữ màu đỏ hỗn độn đồ án, nổi lên. Tiêu phàm mặc dù không có cách nào tại càn khôn đỉnh bên trên gieo xuống thần hồn của mình ấn ký, tế luyện vì bản mệnh pháp bảo. Lại từ lâu đem món trí bảo này luyện hóa tùy tâm. Không cần đem càn khôn đỉnh khu ra ngoài thân thể, liền có thể kích phát bảo đỉnh không gian chi lực lớn mật, nguyên bản vững vàng rừng ở trên trời cao. Ở trên cao nhìn xuống quan sát cái này đây hết thảy nhiễm lực lão tổ, lập tức cảm nhận được cỗ này không gian chi lực không giống bình thường, sắc mặt lập tức biến, một tiếng quát lớn. Ống tay áo lắc một cái, một cái đen nhánh pháp luân bắn ra, ở giữa không trung xoay tròn lấy, lập tức hóa thành mấy trượng chi cự, mang theo cực kỳ khủng bố to lớn cự lực, ầm ầm chân áp mà hạ. Cái này toa ma giới nguyên anh trung kỳ tiểu bối, nguyên bản mảy may đều không thả trong mắt hắn, ai ngờ lại là 10 cái người bên trong nguy hiểm nhất một cái. Nhiễm lực lão tổ đầu một lo lắng còn không phải cái này 10 tên toa ma giới tu sĩ cấp cao đào tổ, hắn lo lắng chính là toàn bộ không gian thông đạo an toàn. Mặc dù nói dạng này không gian thật lớn thông đạo, 10 tên nguyên anh tu sĩ liên thủ cũng phá hư không được, nhưng tinh thông không gian chi thuật kia lại coi là chuyện khác. Một khi không gian thông đạo bị hủy, hắn thống lĩnh nhóm này ma quân liền biến thành một mình, hạ tràng tất nhiên thê lương vô so vì vậy nhiễm lực lão tổ vừa ra tay chính là tuyệt chiêu không có chút nào lưu thủ chi ý tiêu phàm đang toàn lực ứng phó thi triển không gian thần thông hoàn toàn không có dư lực bận tâm đến nhiễm lực lão tổ công kích mặc dù có càn khôn đỉnh dạng này không gian trí bảo nhưng muốn đảo loạn như thế không gian thật lớn thông đạo nhưng cũng không hề dễ dàng gặp một lần nhiễm lực lão tổ thân tự xuất thủ cái khác ma nhân ma thú càng là điên cuồng hướng bên này tấn công mạnh mà đến hoàn toàn không để ý sinh tử âu dương minh nguyệt hừ lạnh một tiếng Tiêm tiêm tố thủ một chỉ hạo dương bảo kính, bảo kính lập tức kim quang vạn đạo, phích lịch đại tác, lăng không hướng phi xoáy mà đến to lớn màu đen pháp luân Ninh đón tiếp lấy. Nếu như là tại bình thường, Âu Dương Minh Nguyệt cố nhiên tự tin dị thường, nhưng cũng sẽ không tùy tiện cùng một vị ngộ linh kỳ đại năng giả cứng đối cứng. Giữa hai bên, dù sao vẫn là chênh lệch một cái đại cảnh giới. Chỉ bất quá dưới mắt, Âu Dương Minh Nguyệt lại không có lựa chọn nào khác. Bởi vì nhiễm lực lão tổ mục tiêu công kích không phải nàng, mà là tiêu phàm oanh một tiếng vang thật lớn kinh thiên động địa kim sắc phích lịch cùng hào quang màu đen tứ tán vẩy ra ở giữa không trung giữ lẫn nhau không dưới âu dương minh nguyệt vậy mà cùng một tên ngộ linh kỳ lão tổ lấy cứng trọi cứng đánh cái lực lượng ngang nhau mọi người không khỏi có chút trợn mắt hốc mồm mặc dù mọi người đều biết âu dương minh nguyệt cực mạnh nhưng lại chưa bao giờ nghĩ đến nàng vậy mà mạnh đến trình độ như vậy trừ liên tiếp nàng tiêu phàm bên ngoài không người có thể phát giác âu dương minh nguyệt sắc mặt có một nháy mắt phi tốc chuyển biến trong nháy mắt đó, Âu Dương Minh Nguyệt sắc mặt trở nên tái nhợt vô so. Tiêu Phàm thậm chí có thể mơ hồ cảm ứng được, Âu Dương Minh Nguyệt khí tức trong người, tựa hồ trở nên cực kỳ hỗn loạn, cực kỳ không ổn định. Chỉ bất quá trong lúc này, lại có ai sẽ để ý những này đâu. Tật, Tiêu Phàm tay phải ngón giữa và ngón trỏ cũng chỉ như kích, chỉ về phía trước, trừ màu đỏ hỗn độn đồ án đảo mắt hóa thành mấy trượng lớn nhỏ trừ vòng xoáy màu đỏ, bay về phía trước xoáy mà đi, một cỗ cực kỳ cường đại cơ hồ không dưới không gian thông đạo không gian chi lực, bỗng nhiên bạo phát đi ra, hướng về không gian thật lớn thông đạo mãnh động tới. Lại là một tiếng ẩm vang tiếng vang, không gian ba động bỗng nhiên trở nên cực kỳ bắt đầu cuồng bạo. Đi, tiêu phàm quát lớn, dưới chân độn quang cùng một chỗ, không chút do so dự liền hướng cự đại không gian thông đạo bay đi. Âu Dương Minh Nguyệt nâng tay khẽ vẫy, thu hồi đang cùng màu đen pháp luân đau khổ giữ lẫn nhau hạo dương bảo kính, uyển chuyển thân thể nhất chuyển, theo thật sát tiêu phàm sau lưng chui vào đến cuồng bạo không gian ba động bên trong. Tiến vào không gian thông đạo nháy mắt, Âu Dương Minh Nguyệt tay vừa nhấc, nghĩ muốn lần nữa chế trụ tiêu phàm mạch môn. Không biết là nguyên nhân gì, Âu Dương Minh Nguyệt tựa hồ đối với tiêu phàm lập tức trở nên rất không yên lòng, sợ hắn chạy mất. Đúng lúc này, một cỗ nhu hòa lại khổng lồ không gian chi lực từ tiêu phàm thể nội lộ ra, đem Âu Dương Minh Nguyệt tiêm tiêm tố thủ nhẹ nhàng đẩy ra, thật giống như tình nhân tại ôn nhu cự tuyệt nhất, không mang mảy may ngang ngược chi ý đẩy ra âu dương minh nguyệt về sau cỗ này không gian chi lực liền đem tiêu phàm bao phủ trong đó cuồng bạo không gian loạn lưu bạch quang trói mắt đã từng quen thuộc tình hình lần nữa đập vào mặt bất quá lần này tiêu phàm lại ứng phó ung dung vừa đến hắn tại không gian chi đạo bên trên tạo nghệ ngày càng tinh thâm xa không phải lúc trước có thể so sánh mà lại bản thân cảnh giới biên độ lớn tăng lên cũng làm hắn chống cự không gian áp lực năng lực đại tăng thứ hai cái này vốn là một cái hoàn chỉnh vững chắc cự hình không gian thông đạo cùng tiêu phàm đã từng kinh lịch không gian phong bạo cùng không ổn định không gian thông đạo rất là khác biệt. Mặc dù tiêu phàm lấy càn khôn đỉnh chi lực, cưỡng ép nhiễu loạn không gian thông đạo bình thường vận hành, cường đại không gian thông đạo lực lượng hay là sẽ cố gắng lần nữa đem nó đặt vào quỹ đạo. Nhưng những người khác, tiêu phàm liền không để ý tới. Người khác hắn không lo lắng, chỉ lo lắng thiên diệu tiên tử. May mà năm năm này ở giữa, thiên diệu tiên tử khôi phục được không sai, mặc dù còn chưa từng khôi phục lại đỉnh phong cảnh giới, cùng bình thường hậu kỳ đại tu sĩ khách quan, cũng không rơi vào thế hạ phong. Nhất là đạt được thiên diệu thần phù bí kíp về sau, tiêu phàm thậm chí luyện chế mấy chương không gian phù lục, giao cho thiên diệu tiên tử. Cái này vốn chỉ là tiêu phàm ý nghĩ hão huyền, cũng không phải là thiên diệu thần phù ghi chép. Tiêu phàm chính là người như vậy, cho tới bây giờ đều không câu nệ trần pháp, mãi mãi cũng nghĩ đến sáng tạo cái mới cầu biến. Cứ việc không ai thử qua đem không gian chi lực luyện tiến vào phù lục bên trong đi, Tiêu Phàm nhưng cũng nguyện ý thử một lần. Đã những lực lượng khác có thể luyện tiến vào phù lục, trên lý luận không gian chi lực cũng hẳn là có thể. Ai ngờ thật đúng là để Tiêu Phàm luyện mấy chương ẩn chứa không gian chi lực phù lục ra. Mặc dù ẩn chứa không gian chi lực rất yếu ớt, nhưng cũng có chút ít còn hơn không, nếu như sử dụng thỏa đáng lời nói, quan trọng trước mắt cũng có thể tạo được tác dụng không tưởng tượng nổi. Hiện tại, Tiêu Phàm chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào cái này mấy chương không gian trên bùa chú có lẽ có thể bảo đảm thiên diệu tiên tử bình an. Cũng không biết qua bao nhiêu thời điểm, bạch quang trói mắt dần dần tiêu tán, không gian bốn phía áp lực cũng dần dần yếu bớt, tiêu phàm nhẹ nhàng thở phào một cái. Dựa theo kinh nghiệm của dĩ vãng, rất nhanh liền có thể xuyên ra không gian thông đạo, tựa hồ cũng không có gặp được quá cường liệt không gian phong bạo. Để tiêu phàm tiến một bước yên lòng, suốt cục, tiêu phàm dưới chân đạp lên thực địa, bạch quang trói mắt tại phía sau hắn vừa thu lại, như vậy vô tung vô ảnh, cuối cùng một cỗ không gian ba động, cũng biến mất không thấy gì nữa. Tiêu phàm sau nghi nhẹ nhàng nhau một chút, xem ra không gian thông đạo cũng không hề hoàn toàn nghịch chuyển, hắn còn là bị không gian thông đạo bên trong sinh ra không gian loạn lưu, cuốn tới những địa phương khác. Lại không biết là ở chỗ nào, dưới chân vừa đạp mạnh thực, tiêu phàm không hề nghĩ ngợi, phải rồng giáp nổi lên, lập tức đem hắn bao khỏa trong đó. Bởi vì ngay tại đạp lên thực địa nháy mắt, tiêu phàm liền cảm nhận được khí tức nguy hiểm. Đúng lúc này, phích lịch một tiếng, trên bầu trời một đạo thiểm điện tật bổ xuống. Thẳng đến tiêu phàm trên đỉnh đầu mà tới. Vô luận đây là nơi nào, cũng không tránh khỏi quá không hữu hảo, mặc kệ 3721, phích lịch thiểm điện vào đầu liền bổ xuống. Tiêu phàm tâm niệm vừa động, lôi quang tháp bắn ra, đón gió căng phồng lên, hóa thành mấy trượng lớn nhỏ, hướng về thô to lôi điện nghinh đón tiếp lấy. Âm vang một tiếng, lôi điện đánh trúng lôi quang tháp, lập tức liền bị vô thanh vô tức thu vào, ngay sau đó, đạo thứ hai phích lịch lại oanh kích mà hạ. Vẫn như cũng bị lôi quang tháp như không có việc gì hấp thu không còn một mảnh. ầm ầm bầu trời xám xịt bên trong, tiếng sấm rền rĩ, một đạo tiếp một đạo thiên lôi, ầm vang mà xuống, nhìn tư thế kia, tựa hồ chính là khi độ kiếp thiên lôi, cũng không gì hơn cái này. Cũng may lôi điện chi lực là tiêu phàm tinh thông nhất thủ đoạn, theo tiến một bước luyện hóa ngân dược lôi bằng nội đan, lôi điện chi lực mấy hồ đã trở thành tiêu phàm bản mệnh thần thông một trong, gần với hạo nhiên chính khí liên tiếp chín đạo thiên lôi đánh xuống lôi quang tháp đều tiếp nhận xuống tới bầu trời xám xịt bên trong rốt cuộc thoảng qua yên lặng chút tiêu phàm nhẹ nhàng thở phào một cái nâng tay khẽ vẫy đem lôi quang tháp thu hồi lại cái này mới tới kịp định thần lại quan sát tỉ mỉ xung quanh tình hình đây là nơi quái quỷ gì dù là tiêu phàm kiến thức rộng rãi trong đầu dâng lên ý niệm đầu tiên chính là như thế một phiến đất hoang vu dõi mắt chỗ đến đều chỉ có thể nhìn thấy trái đen một mảnh không gặp lại mảy may lục sắc, chớ đừng nói chi là nhìn thấy một cái vật sống. Trừ đất khô cằn, hay là đất khô cằn, tựa hồ bị lửa cháy bừng bừng đốt cháy qua một lần lại một lần, chưa hề ngừng qua. Lại ngẩng đầu đi lên nhìn, bầu trời âm trầm, hoàn toàn u ám, khiến người cảm thấy cực độ đè nén, thậm chí có ngạt thở cảm giác. Đây là lôi khu, tiêu phàm lập tức liền có phán đoán, mà lại, từ vừa rồi thiên lôi độ chấn động đến xem, nơi này cũng đã trở thành cấm địa, trên cơ bản không người có thể tiến vào cũng không phải người người đều giống như hắn, có được như ý lôi quang tháp dạng này dị bảo, có thể đại lượng hấp thu thiên lôi lớn mạnh tự thân. Vô duyên vô cớ, chạy đến nơi đây đến gọi xét đánh làm cái gì? Tại Tiêu Phàm trong trí nhớ, không có cái kia một bản cổ tịch bên trên ghi lại qua, có dạng này một vùng cấm địa tồn tại. Lại không quan tâm những chuyện đó, trước nghĩ biện pháp rời đi nơi này lại nói, mặc dù hắn có được lôi quang tháp, nhưng có thể không gọi xét đánh hay là tốt nhất. Đúng vào lúc này, trên trời cao mây xám bên trong, thiên lôi lập lòe, vô số lôi điện cấp tốc hướng trung ương hội tụ mà đi, cùng tiêu phàm kinh lịch lôi kiếp thời điểm, thiên lôi một kích cuối cùng tình hình tương tự. Tiêu phàm không khỏi trong lòng giật mình, hẳn là hắn đến, triệt để chọc giận trong cõi u minh thiên lôi chúa tể, nhất định phải đem hắn trẻ thành mảnh vỡ, cái này mới cam tâm. Bất quá tiêu phàm lập tức liền lấy lại tinh thần, cái này thiên lôi không phải nhầm vào hắn. Thiên lôi hội tụ trung tâm, cách nơi này còn rất xa xem ra nơi đó mới là cấm bãi mìn khu vực trung tâm. Chỉ là, thiên lôi bỗng nhiên hội tụ, lại không biết là nhằm vào ai đi. Sau một khắc, tiêu phàm liền biết, Âu Dương Minh Nguyệt, cái này cuồn cuộn hội tụ thiên lôi, là nhằm vào Âu Dương Minh Nguyệt đi. Tiêu phàm đã cảm ứng được Âu Dương Minh Nguyệt khí tức. Để bảo đảm đoàn đội thành viên ở giữa có thể tương hỗ viện trợ, mỗi người đều lẫn nhau đối trên người đối phương dưới cấm chế, tại tương đương rộng rãi phạm vi bên trong, tất cả mọi người có thể tương hỗ cảm ứng được những người khác tồn tại cùng biết được đại khái phương vị. Có thủ đoạn như vậy, coi như thất lạc, cũng có thể nghĩ biện pháp một lần nữa tập hợp một chỗ. Âu Dương Minh Nguyệt khí tức đặc biệt mãnh liệt, tiêu phàm có thể khẳng định, nàng liền tại thiên lôi hội tụ khu vực phía dưới. Oanh một tiếng vang thật lớn, to lớn lôi trụ, đánh mạnh mà hạ. Cơ hồ là cùng một thời gian, khác một đạo phích lịch thanh âm nổ vang, kim quang chấp loạn, lóa mắt lóa mắt hạo dương bảo kính phóng lên tận trời, điện tránh lôi minh, hướng về to lớn lôi trụ minh kích đi lên, cả hai ẩm vang đụng vào nhau điện quang bắn ra bốn phía giữ lẫn nhau không dưới phảng phất giữa không trung thêm ra một cái kim sắc mặt trời ngay cả tu luyện qua thiên nhãn thần thông tiêu phàm cũng vội vàng sắp hai mắt rời không muốn nhìn thẳng vào cái này vòng nắng gắt dưới chân lại không ngừng nghỉ chút nào đụn quang cùng một chỗ hướng na bên cạnh bay đi oanh một tia chớp bỗng nhiên từ dưới chân đất khô cằn bên trong nổi lên hướng tiêu phàm oanh kích mà tới mậu thổ lôi điện tiêu phàm lấy làm kinh hãi né người sang một bên, tránh sang một bên, phích lịch sượt qua người. Mặc dù cái này nói lôi điện lực lượng không mạnh, lại là cực kỳ hiếm thấy mậu thổ thuộc tính. Ngũ hành thần lôi, mậu thổ lôi điện là hiếm thấy nhất, cũng ít nhất có người tu luyện, độ khó cực lớn. Bất quá đem đối ứng chính là, một khi mậu thổ lôi điện tu luyện có thành tựu, uy lực lại là cực lớn, mà lại cực kỳ thuần hậu, sức chịu đựng bền bỉ, lôi điện chi lực cuồn cuộn không dứt, không đem địch nhân triệt để oanh sát tuyệt không bỏ qua, nếu như không phải tiêu phàm tinh thông thần thông sấm xét, bản thân chủ tu công pháp lại là mậu thổ thuộc tính, thật đúng là không nhất định có thể đem cái này hiếm thấy mậu thổ lôi điện nhận ra. Lại không biết cái này mậu thổ lôi điện là nơi đây thiên nhiên hình thành, hay là hấp thu quá nhiều thiên lôi chi lực, mới dần dần dựng dục ra mới thần thông sấm sét Lúc này, tiêu phàm tự nhiên không có thời gian đến suy nghĩ những chi tiết này, toàn thân pháp lực lưu chuyển, đột nhiên tăng nhanh tốc độ bay. Hắn cũng không muốn ở chỗ này bị vô tận mậu thổ lôi điện dây dưa, hay là mau chóng cùng Âu Dương Minh Nguyệt tụ hợp, rời đi nơi này lại nói. Mặc dù ngay từ đầu, tiêu phàm là bị ép tham gia cái này tầm bảo đoàn, dưới mắt tiêu phàm lại không nguyện ý bỏ giờ nửa chừng. Thiên hương ngọc lộ loại này nghịch thiên bảo vật, cho tới bây giờ đều là người có duyên có được, nhưng chưa chắc ai tu vi cao nhất ai liền có thể chắc thắng. Mà lại, hắn cũng không biết bây giờ người ở chỗ nào, vạn vừa đã xuyên qua thất dạ giới, tại cái này dị giới tha hương, đưa mắt đều là địch nhân, hay là cùng những người khác tụ hợp, ôm thành một đoàn càng có sức tự vệ. Huống hồ đã Âu Dương Minh Nguyệt cùng hắn đi tới cùng một nơi, coi như hắn không chủ động ngang nhiên xông qua, Âu Dương Minh Nguyệt cũng sẽ ngay lập tức tìm tới hắn. Cùng nó bị Âu Dương Minh Nguyệt bốn phía truy sát, còn không bằng nhà mình quang côn chút. Thỉnh thoảng có từng đạo lôi điện từ tiêu trong đất bắn ra, tập kích tiêu phàm. Nhưng mỗi lần tiêu phàm đều có thể nhẹ nhõm tránh đi bản thân hắn tinh thông lôi điện chi lực, lại chủ tu hậu thổ công pháp, cái này mậu thổ lôi điện mỗi một lần xuất kích, đều có thể gây nên hắn cảm ứng. Chỉ bất quá cứ như vậy, tiêu phàm tốc độ bay lại không thể tránh khỏi bị kéo chậm rất nhiều. May mà Âu Dương Minh Nguyệt công lực thông huyền, lại tinh nhiên trí dương lôi điện, có được hạo dương bảo kính cường đại như vậy pháp bảo, nghĩ để chống đỡ thiên lôi oanh kích, không đáng kể, tiêu phàm cũng tịnh không nóng này, bình tĩnh tại mậu thổ lôi điện bên trong xuyên qua, quanh co hướng về phía trước. Chọn vẹn một khắc đồng hồ trôi qua, tiêu phàm rốt cuộc tiếp cận trong sấm xét tâm. Lúc đầu cuồn cuộn không dứt không ngừng từ lòng đất tuôn ra mậu thổ lôi điện, bỗng nhiên trở nên 10 điểm yên tĩnh, lại không quấy rối hắn. Cảm giác bên trên, những này mậu thổ lôi điện mục đích cũng không phải là muốn đả thương hắn, mà là muốn trì trệ tốc độ của hắn. Bây giờ tiêu phàm đã tiếp cận thiên lôi trung tâm, cũng không cần phải lại quấy rối hắn. Tiêu phàm vượt qua một ngọn núi cao, sơn phong bên kia bồn địa, chính là Âu Dương Minh Nguyệt cùng thiên lôi giao phong chỗ, chắc hẳn Âu Dương Minh Nguyệt cũng đã sớm cảm ứng được khí tức của hắn. Giữa không trung Hảo dương bảo kính kim sáng lóng lánh, vẫn cùng thô to thiên lôi gắt cao chống lại, không có chút nào lui bước chỉ ý, tựa hồ nửa điểm cũng không rơi vào thế hạ phong. Nhưng khi tiêu phàm ánh mắt hướng trong núi bồn địa trung ương quét qua, vẫn không khỏi phải sửng sốt. Bồn địa trung ương, một tên nữ tử áo trắng thanh thú động lòng người đứng thẳng, tóc trắng bay múa, hồng nhan tuyệt thế, chính là Âu Dương Minh Nguyệt. Nhưng Âu Dương Minh Nguyệt bên người cách đó không xa, lại còn mắt lom lom ngồi sổm hai đầu quái thú cái này hai đầu quái thú hình thể không lớn cùng bình thường hổ báo chi thuộc tương đương toàn thân lôi lóng lánh cực kỳ lóa mắt tiêu phàm đáy mắt lục mang lấp lánh vận khởi thiên nhãn thần thông liếc nhìn quá khứ lại phát hiện cái này hai đầu quái thú ép căn bản không hề huyết nhục thực thể toàn thân trên dưới đều đều là lôi điện chi lực cấu thành cái này rõ ràng là hai đầu lôi thú cỏ cây hoa thụ loại hình trường kỳ thu nạp thiên địa linh khí tinh hoa nhật nguyệt từ đó khai linh trí tu thành hình người tình hình như vậy Tiêu Phàm nghe nói qua không ít, tại rất nhiều cổ tịch phía trên cũng đã gặp ghi chép liên quan, cũng không đặc biệt kỳ quái. Nhưng lôi điện chi lực hóa thành hình thể, lại chưa từng nhìn thấy chưa từng nghe thấy. Tiêu Phàm thần niệm chi lực đảo qua, phát hiện cái này hai đầu lôi thú, thình lình có cùng nguyên anh kỳ tu sĩ tương đương linh áp. Tiêu Phàm một trái tim lập tức chìm xuống dưới, không khỏi nhớ tới tại lệ thú hoang nguyên thời điểm, trừ cửu gặp phải kia một đám sói đất, có thổ nguyên tinh liên tục không ngừng cung cấp thổ hệ linh lực, Đám kia sói đất cơ hồ chính là bất tử thân, vô luận như thế nào diệt sát đều không làm nên chuyện gì, sau một lát lại có thể phục sinh. Bất quá đám kia sói đất, chỉ có chỉ là kim đan sơ trung kỳ tiêu chuẩn, cái này hai đầu lôi thú cũng đã có nguyên anh kỳ cảnh giới, nó khó chơi trình độ, có thể nghĩ. Tiêu Phàm thậm chí còn cảm ứng được một chút pháp bảo lưu lại khí tức, Thiên Nhãn hướng quét mắt nhìn bốn phía, lập tức liền phát hiện không ít pháp bảo mảnh vỡ. Không hề nghi ngờ, pháp bảo này là vừa vặn vỡ vụn không bao lâu hẳn là Âu Dương Minh Nguyệt thúc đẩy pháp bảo. Phát hiện này, làm cho tiêu phàm trong lòng càng thêm nặng nề. Ngay cả Âu Dương Minh Nguyệt đều muốn tự bạo pháp bảo để ngăn cản cái này hai đầu lôi thú công kích, đủ thấy hai cái này quái vật uy hiếp ra sao cùng chi rất. Hai đầu lôi thú một trái một phải, tại khoảng cách Âu Dương Minh Nguyệt hơn 10 trượng chỗ ngồi sổm, thể đồng hồ lôi điện sen lẫn, khí tức càng ngày càng cường đại. Không thể nghi ngờ, bọn chúng đây là đang không ngừng xúc tích lực lượng, từ bên trong lòng đất hấp thu lôi điện chi lực, lớn mạnh tự thân, cùng lớn mạnh tới trình độ nhất định thời điểm, tự nhiên là sẽ đối Âu Dương Minh Nguyệt phát động lại một lần nữa công kích. Mà đỉnh đầu thiên lôi chi lực, càng là vô sọ so uy áp. Tiêu phàm có thể cảm nhận được rõ ràng, Hạo Dương bảo kính uy năng đã phát huy đến cực hạn, Âu Dương Minh Nguyệt thể nội chân nguyên pháp lực, đang lấy cực kỳ tốc độ khủng khiếp nhanh chóng trôi qua. Khó trách ngay cả Âu Dương Minh Nguyệt đều muốn dựa vào tự bạo pháp bảo để chống đỡ hai đầu lôi thú công kích, thực tế là không có dư lực. Nơi đây cấm địa hung hiểm, có thể thấy được chút ít. Tiêu Phàm vừa mới đối tình hình trong sân có hiểu biết, chưa nghĩ kỹ đối sách. Hai tiếng bén nhọn kêu to bỗng nhiên từ lôi thú miệng bên trong truyền ra, như là hổ khiếu long ngâm, xa xa truyền dương lái đi. Hai đầu lôi thú nhún người nhảy lên, trước Âu Dương Minh Nguyệt tật bổ nhào qua, thân giữa không chung. Liên biến thành biến ảo khó lường hai đoàn lôi điện, hồ quang điện lập lòe, lóa mắt lóa mắt. Âu Dương Minh Nguyệt sau nghi có chút nhân lại, cũng không thấy nàng có động tác gì, chỉ thấy một cái kim sắc viên châu bắn ra đảo mắt vỡ ra hóa thành một đoàn càng thêm lóa mắt trói mắt kim sắc lôi điện ẩm vang bắn ra bốn phía hạo dương lôi châu lần này dù là tiêu phàm nhất quán chấn định tự nhiên cũng không khỏi phải trợn mắt hốc mồm âu dương minh nguyệt không chút do dự nổ tung viên này kim sắc viên châu tiêu phàm quen thuộc vô so đúng là hắn đã từng dùng tới đối phó tam thủ ma lang hạo dương lôi châu cái này lôi châu uy lực cực lớn bất kỳ người nào cũng không dám chính diện anh kỳ phong duệ. Hạo Thiên Tông ngoại đường trưởng lão Tô Thiên Phong, nhục thân chính là hủy ở từ tự luyện chế Hạo Dương Lôi Châu phía dưới. Khoảng cách gần như vậy dẫn bảo Hạo Dương Lôi Châu, Âu Dương Minh Nguyệt quả thực so như liều mạng. Lại là hai tiếng rít lên, xen lẫn vô biên phẫn uất, hai đoàn ngân sắc lôi điện một lần nữa hóa thành hai đầu lôi thú, như là nhận trọng kích, hướng hai bên bay đi, trên thân khí tức trở nên cực kỳ không ổn định, hiển nhiên Hạo Dương Lôi Châu để bọn chúng bị thương không nhẹ khi kim sắc lôi điện dần dần tán đi, lộ ra Âu Dương Minh Nguyệt áo trắng như tuyết dáng người, vẫn như cố thẳng tắp, tựa hồ cũng không nhận được bất cứ thương tổn gì. Tiêu Phàm thần niệm chi lực đảo qua đi, song nghi lập tức chăm chú nhân đến cùng một chỗ. Vừa rồi một kích kia, rõ ràng hao phí Âu Dương Minh Nguyệt không ít chân nguyên pháp lực, vị này Hạo Thiên Tông đại trưởng lão, danh xưng Nam Châu đại lục đại tu sĩ thứ nhất siêu cấp cường nhân, thể nội pháp lực nghiêm trọng suy yếu, giờ phút này thậm chí ngay cả một nửa cũng chưa tới, thậm chí ngay cả tiếp tục duy trì hạo dương bảo kính đều đã dị thường phí sức. Người giúp ta đứng vững thiên lôi, cái này hai đầu lôi thú, ta đối phó được Âu Dương Minh Nguyệt cũng không quay đầu lại, nói, ngữ khí bình tĩnh như trước lạnh nhạt, không có chút nào lo nghĩ chỉ ý, nhưng cũng không phải thể mệnh lệnh ngữ khí, phảng phất hai cái tương giao nhiều năm lão hiểu, ngay tại hòa cùng thương lượng. Tiêu phàm người mang lôi quang bảo tháp, Âu Dương Minh Nguyệt là tận mắt chứng kiến qua. Món kia bảo vật, từng để cho tiêu phàm từ dưới tay nàng trốn qua một kiếp. Lấy nàng thứ nhất đại tu sĩ ánh mắt, tự nhiên có thể nhìn ra được, lôi quang bảo tháp phi phàm chỗ. Nhất là đối phó thần thông sấm xét, cùng tu luyện qua cao minh thần thông sấm xét tu sĩ, đều có đặc biệt khắc chế chi lực. Tốt, mắt thấy hai đầu lôi thú lại đang bay nhanh hấp thu lòng đất mậu thổ lôi điện, tiêu phàm cũng không kịp ngẫm nghĩ nữa, một ngụm đáp ứng. Phích lịch một tiếng, kim sắc lôi quang bảo tháp bắn ra, đón gió căng phồng lên, trong khoảnh khắc hóa thành mấy trượng lớn nhỏ, hướng trên bầu trời tuôn trào mà dưới to lớn lôi trụ nghinh đón tiếp lấy. Lôi quang bảo tháp mới ra, hai đầu lôi thú gần như đồng thời đình chỉ hấp thu lòng đất lôi điện chi lực, ngóc lên đầu, nhìn chỗ không bên trong bay xoáy lôi quang tháp, miệng bên trong phát ra bén nhọn tiếng ô ô, nghe không hiểu đến cùng là đang thị uy hay là biểu thị e ngại. Lúc này, tiêu phàm từ cũng không có lòng đi để ý tới cái này hai đầu lôi thú tâm tư. Oanh lôi quang tháp bay đến hạo dương bảo kính trên không, ngạnh sinh sinh đem to lớn lôi trụ từ đó cắt đứt, đem thiên lôi chi lực dẫn hướng tự thân. Tại lôi quang tháp cùng thiên lôi chi lực tiếp xúc nháy mắt, tiêu phàm chỉ cảm thấy thân thể ầm vang chìm xuống, như là vạn quân cự lực, đột nhiên vào đầu đè ép xuống. Không hề nghi ngờ, tiêu phàm đánh giá thấp cái này vòng cấm thiên lôi uy lực, xa không phải hắn độ nguyên anh lôi kiếp thời điểm thiên lôi chi lực có thể so sánh. Tiêu phàm toàn thân xương cốt ken kết rung động, tại vạn quân cự lực vào đầu chấn áp nháy mắt, nghĩ cũng không nghĩ, lập tức liền kích phát kim cương thiết cốt cùng cự linh biến thân hai đại thiên phú thần thông cùng vô cực long tượng công khác biệt cái này hai đại thiên phú thần thông đã biến thành tiêu phàm bản mệnh thần thông không cần tận lực chỉ cần tình hình không đúng liền sẽ tự động kích phát hộ chủ vô cực long tượng công lại muốn hắn cố ý mới có thể thi triển đi ra lập tức liền đứng vững kia cố vạn quân cự lực trong chớp nhóm này tiêu phàm xem như đối âu dương minh nguyệt thực lực chân thật có tiến một bước hiểu rõ cái mới nhìn qua này kiều kiều sợ hãi phong thái tuyệt đại nữ tử nhục thân mạnh vậy mà không kém hắn nếu không dù coi như có hạo dương bảo kính đứng vững vô tận thiên lôi, cái này vạn quân cự lực cũng đủ để đưa nàng triệt để đè sập. Gặp phải tình huống như thế này, tiêu phàm tự nhiên lại không có nửa phân dư lực tới đối phó hai đầu giảo hoạt hung ác lôi thú. Cũng may cái này hai đầu lôi thú đã khỏi phải hắn nhọc lòng. Âu dương minh nguyệt vừa thu lại về hạo dương bảo kính, lập tức liền hướng hai đầu lôi thú mãnh đánh tới. Cái này hai đầu lôi thú mặc dù là thông linh chi vật, dù sao tu vi còn không quá cao, chỉ bất quá khó khăn lắm có nguyên anh kỳ cảnh giới mà thôi, tại Âu Dương Minh Nguyệt toàn lực ngăn cản thiên lôi, không rảnh quan tâm chuyện khác thời điểm, thừa cơ nhặt cái có sẵn tiện nghi, kia còn có thể, một khi Âu Dương Minh Nguyệt toàn lực ứng phó đối trả cho chúng nó, hai đầu lôi thú liền ngăn cản không nổi, chi chi kêu loạn, bốn phía tán loạn. Tiêu phàm lại căn bản liền không tâm tư đi thưởng thức Âu Dương Minh Nguyệt huyền chuyển dáng người cùng thủ đoạn cao minh, chỉ cảm thấy đỉnh đầu áp lực càng ngày càng là nặng nề trong chốc lát, hắn cũng đã đem cự linh tộc hai đại thiên phú thần thông kích phát đến chín thành uy lực, mới khó khăn lắm đứng vững, hai chân lại đã giữa bất chi bất giác dẫm nát mặt đất cứng rắn nham thạch, hãm sâu trong đó. Mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu, từ hắn trơn bóng cái chán sông ra. Âu Dương Minh Nguyệt tựa hồ cũng chưa phát hiện tiêu phàm thời khắc này quẫn cảnh, chỉ là toàn lực ứng phó, đuổi bắt hai đầu lôi thú. Nhắc tới cũng kỳ, cái này hai đầu lôi thú cứ việc cũng không cùng Âu Dương Minh Nguyệt cứng đối cứng, mà là khắp nơi tán loạn, lại một mực tại trong sơn cốc này mấy trăm trượng phạm vi bên trong trốn tránh tuyệt không xa cách xem ra cái này lôi khu mậu thổ lôi điện khu vực trung tâm ngay ở chỗ này lôi thú là lôi điện chi lực huyễn hóa thành hình một khi rời đi sơn cốc lập tức liền sẽ chống đỡ không nổi kế tục không còn chút sức lực nào thiên lôi chi lực còn tại một chút xíu tăng thêm tốc độ rất đều đều lại cơ hồ không thể nghịch chuyển tiêu phàm không thể không đem cự linh tộc thiên phú thần thông kích phát đến cực hạt lại đem vô cực long tượng công cũng kích phát ra đến nhưng sức người có hạn, cứ theo đàn này, rất nhanh thiên lôi áp lực liền sẽ vượt qua tiêu phàm có thể thừa nhận được cực hạn. Đến lúc đó, chỉ sợ ngay cả chạy trốn đi đều không có cơ hội. Tiêu phàm trắng noãn sắc mặt, che kín đỏ hồng, kiên trì một chút nữa, ta liền muốn bắt hai ra hỏa này. Ngay tại tiêu phàm sắp ngăn cản không nổi thời điểm, nhìn như đối tình hình của hắn hào không chú ý Âu Dương Minh Nguyệt bỗng nhiên từ tốn nói. Đang truy đuổi quá trình bên trong, Âu Dương Minh Nguyệt đã sớm thần không biết quỷ không hay tại sơn cốc phương viên mấy trăm trượng bên trong bầy ra tầng tầng cấm chế, từng tầng từng tầng đem vòng vây hướng ở giữa nắm chặt, dần dần thành bắt rùa trong hũ trạng thái. Hai đầu lôi thú cố nhiên hữu chút linh trí, lại chỗ nào có thể cùng nhân loại bên trong thiên tài tu sĩ đánh đồng. Chờ chúng nó giật mình không đối với đó lúc, sớm đã thân hãm trùng vây. Âu Dương Minh Nguyệt mười ngón tiêm tiêm, như vòng mà động, hạo dương bảo kính kim chói, từ đó không ngừng bắn ra vô số kim sắc lôi điện, những này lôi điện, khiến người khó có thể tin tại không trung răng khắp nơi, dần dần dệt thành một chương chiếu lấp lánh kim sắc lôi võng, hướng hai đầu lôi thú bao phủ xuống. Cái này hai đầu lôi thú là sấm sét đất trời chi lực tạo ra tinh hoa, cũng may mà Âu Dương Minh Nguyệt tinh thông chí dương lôi điện, nếu không lấy cái khác thần thông, thật đúng là rất khó đem hai đầu thiên địa linh thú bắt sống. Cái này kim sắc lôi võng cũng là lấy lôi điện chi lực dệt thành, dùng để bắt giữ lôi thú, không có gì thích hợp bằng. Mắt thấy kim sắc lôi võng càng thua càng chặt, hai đầu lôi thú rốt cục kinh hoàng bất an liếc nhau một cái bỗng nhiên đồng thời ngửa đầu rít lên một tiếng không hẹn mà cùng hướng dưới mặt đất chui vào âu dương minh nguyệt khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh cái này dưới đất nàng cũng đã sớm bố trí xong thiên la địa võng vì chính là phòng ngừa cái này hai đầu lôi thú trở về bản nguyên đã bị âu dương đại trưởng lão nhìn qua hai tiểu gia hỏa này còn muốn chạy không khỏi quá ngây thơ nhưng mà vẻn vẹn chỉ là sau một khắc âu dương minh nguyệt khóe miệng tiếu dung liền cứng lại ở đó trên mặt lộ ra có chút khó có thể tin kinh ngạc thần sắc. Sự tình tựa hồ vượt qua ngoài dự liệu của nàng. Âu Dương Minh Nguyệt Thần không biết quỷ không hay tại dưới mặt đất cũng bày ra thiên la địa võng, duy chỉ có tiêu phàm đứng chỗ đứng có thể miễn trừ. Không thể ảnh hưởng tiêu phàm đối kháng thiên lôi, mà lại lấy tiêu phàm thần thông sấm xét mạnh, cái này hai đầu lôi thú cũng khó có thể tới gần tiêu phàm dưới chân. Ai ngờ lầm to, hai đầu lôi thú vậy mà chỉ chạy tiêu phàm lòng bàn chân mà đi, tựa hồ nhận một loại nào đó chỉ dẫn biết nơi đó là chỗ sơ hở duy nhất cũng là duy nhất đào mệnh chỗ tình hình này để âu dương minh nguyệt có chút buồn nản qua nhiều năm như vậy nàng còn chưa hề tính sai qua càng chưa hề thất thủ qua bây giờ đối mặt hai đầu linh trí không cao thiên địa dị thú lại thất thủ nhưng mà ngay sau đó âu dương minh nguyệt liền phát hiện mình hay là đánh giá thấp cái này hai đầu lôi thú hai gia hỏa này cấp tốc hướng tiêu phàm lòng bàn chân phóng đi cũng không phải là muốn thừa cơ đào mệnh mà là dự định công kích tiêu phàm Đúng lúc này, Âu Dương Minh Nguyệt đã cảm ứng được sâu trong lòng đất có một cỗ cuồng bạo vô so lôi điện chi lực, bỗng nhiên bộc phát, mang theo cực kỳ thuần hậu mậu thổ khí tức. Thiên lôi chi lực cùng như ý lôi quang tháp giữ lẫn nhau không dưới, tựa hồ bị triệt để chọc giận, không chút do dự kích phát chôn sâu lòng đất mậu thổ thần lôi, đồng thời xuất kích trên dưới giáp công tiêu phàm. Những này lôi điện chi lực, như có lẽ đã mang theo một loại nào đó linh tính. Nếu không phải như thế, cũng vô pháp dựng dục ra lôi thú thần kỳ như vậy linh vật sâu trong lòng đất mậu thổ thần lôi bộc phát phải cực kỳ mãnh liệt, tốc độ cực nhanh, ngay cả Âu Dương Minh Nguyệt cũng chỉ tới kịp nhắc nhở Tiêu Phàm một câu cẩn thận, mang theo màu vàng đất ngân sắc lôi điện, liền từ lòng đất bỗng nhiên xông ra, trực tiếp oanh tiến vào Tiêu Phàm thân thể, không có chút nào trì trệ, cũng không có có nhận đến mảy may trở ngại. Đây mới thực là xét đánh không kịp bưng tai, Tiêu Phàm dù nhưng đã cảm ứng được lòng đất lôi điện chi lực, cũng đã không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, bị mậu thổ thần lôi bổ vừa vặn. Từ dưới lên trên, sau một khắc, mậu thổ thần lôi liền từ tiêu phàm đỉnh đầu toát ra. Phích lịch một tiếng, đánh trúng lôi quang tháp dưới đáy. Lúc này lôi quang tháp, biến thành một cái chất dẫn, hai cỗ lôi điện chi lực, bỗng nhiên câu thông, hỗn làm một thể. Thiên lôi chi lực cùng mậu thổ thần lôi, hợp hai là một, lần nữa oanh tiến vào tiêu phàm thể nội. Dù là Âu Dương Minh Nguyệt có thông thiên triệt địa chi năng, giờ phút này cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem, tiễn nước trong hai con ngươi cực nhanh hiện lên vẻ tuyệt vọng chờ lấy tiêu phàm bị hai cỗ lôi điện chi lực triệt để oanh vì bột mịn. Vô luận đặt tải ai trên thân, cái này đều cơ hồ là duy nhất. Không thể vãn hồi kết quả, nhưng kỳ tích mãi mãi cũng sẽ tại nhất ý không ngờ được thời điểm phát sinh. Tiêu phàm chính là cái này duy nhất một cái ngoại lệ. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một mực lẳng lặng an thân tại tiêu phàm đan điền khí hải bên trong ngân rực lôi bằng không chọn vẹn nội đan, bỗng nhiên bộc phát ra kinh người chi cực khí thức cường đại, một đạo nhìn như tinh xảo ngân sắc hồ quang điện, từ trong nội đan bắn ra. Trong nháy mắt, liền xuất vào tiêu phàm toàn thân bên trong, toàn thân trên dưới, đều bị cái này lôi điện chi lực tràn đầy. Lúc này, Âu Dương Minh Nguyệt cảm nhận được phảng phất đến từ viễn cổ man hoang trí cường khí tức, một đầu ngân dược đại bằng hư ảnh. Từ tiêu phàm thể nội vọt ra, thẳng lên vân tiêu, hai cánh triển khai, như đám mây che trời. ngẩng đầu nhìn trời, âm thanh chấn cửu tiêu, thương khung lay động. Cỗ này trí cường man hoang khí tức, ngay cả Âu Dương Minh Nguyệt đều không chịu nổi, liền lùi lại mấy bước, trong mắt toát ra kinh hãi đến cực điểm quang trạch. Thánh Linh, Âu Dương Minh Nguyệt mặc dù chưa từng thấy tận mắt Thánh Linh, lại có thể 100% khẳng định, cỗ khí thức này nhất định thuộc về trời sinh Thánh Linh, mà lại là cực kỳ cường đại cái chủng loại kia bên trên cùng Thánh Linh. Loại khí thức này là mãnh liệt như vậy, xa so với cái kia tự xưng chứa Thánh Linh huyết mạch nửa người còn mạnh hơn nhiều. Chẳng lẽ tiêu phàm vậy mà cũng là một tên có thánh linh huyết mạch nửa người. Thế nhưng là, Âu Dương Minh Nguyệt đã tự mình từng điều tra nhiều lần, Tiêu phàm tuyệt đối là 100% thuần chính nhân tộc huyết mạch, từ trong mà bên ngoài, không mang nửa phân bề bộn huyết thống, loại này thuần chính nhất nhân tộc huyết mạch, so thánh linh hậu duệ còn muốn càng thêm hiếm thấy. Nhiều năm như vậy phồn diễn sinh sống xuống tới, thuần chính nhân tộc huyết mạch đã càng ngày càng ít, không ít nhân loại, hoặc nhiều hoặc ít đều mang một điểm chi thứ huyết mạch truyền thừa. Nhưng mà, cái này cường đại thánh linh khí tức, lại giải thích như thế nào? Lúc này, ngay cả kiến thức rộng rãi Âu Dương Minh Nguyệt cũng bị làm hồ đồ không biết nên như thế nào lý giải mắt tình hình trước mắt. Ngay sau đó, phóng lên tận trời, thẳng lên cửu tiêu ngân rực đại bằng hư ảnh đáp xuống, chui vào tiêu phàm thể nội. Sau một khắc, tiêu phàm toàn thân điện lóng lánh, biến thành một cái điện nhân. Âu Dương Minh Nguyệt kinh ngạc nhìn thấy, tiêu phàm huyết nhục chi khu như chỉ trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là cùng lôi thú đồng dạng không linh thân thể, tựa hồ hoàn toàn do lôi điện chi lực cấu thành. Nguyên bản bạo ngược vô so thiên lôi cùng mậu thổ thần lôi, Bỗng nhiên Mai danh ẩn tích, bị loại này càng cường đại hơn lôi điện chi lực triệt để áp chế xuống. Giờ phút này Tiêu Phàm thể nội đã biến thành kịch liệt chém giết chiến trường. Ngân dược lôi bằng nội đan tỏa hào quang rực rỡ, đem vô cùng vô tận lôi điện chi lực cuồn cuộn không tuyệt đưa vào Tiêu Phàm kinh mạch các nơi, xâm nhập đến mỗi một đầu kinh lạc, mỗi một đầu mạch máu, mỗi một khối xương cốt, mỗi một khối cơ bắp, Tiêu Phàm toàn thân trên dưới bất kỳ địa phương nào đều biến thành lôi điện chi lực dụng cụ lưu trữ. Mà Lân cỗ Thiên lôi cùng Mậu Thổ thần lôi tại loại này trời sinh thánh linh lực lượng cường đại trước mặt, ngược lại trở nên tương đối yếu đuối, trở thành phe phòng thủ, tại tiêu phàm thể nội ôm thành một đoàn, dốc hết toàn lực chống cự ngân dược lôi bằng lôi điện chi lực ăn mòn cùng thôn phệ. Nếu như là phổ thông lôi điện chi lực, sớm đã bị trời sinh phong lôi thuộc tính yêu linh cắn nuốt không còn một mảnh, căn bản liền không cần động can qua lớn như vậy. Nhưng nói đi thì nói lại, phổ thông lôi điện chi lực, lại làm sao có thể kích phát ngân dược lôi bằng nội đan tiềm năng? Cái này thiên lôi chi lực cùng chôn sâu lòng đất mậu thổ thần lôi, cực khác bình thường, lúc này mới cơ duyên xảo hợp, lập tức liền đem giấu ở ngân rực lôi bằng trong nội đan thượng cổ thánh linh chi lực triệt để tỉnh lại. Dưới cùng giao diện thiên lôi chi lực lợi hại hơn nữa, cuối cùng cũng không phải huyền linh thượng giới trời sinh thánh linh đối thủ. Tiêu Phàm dưới mắt là hoàn toàn bị động, thế cục rõ ràng không nhận khống chế của hắn, biến thành ba loại lôi điện chi lực công thủ giao chiến. Mà hắn Tiêu Phàm thân thể thì rất không may trở thành chiến trường. May mà ngân dược lôi bằng nội đan ở trong cơ thể hắn bồi dưỡng luyện hóa nhiều năm, sớm đã cùng hắn hòa làm một thể, bằng không mà nói, vẻn vẹn cái này thiên sinh thánh linh chi lực là đủ đem hắn xé thành mảnh nhỏ. Dù là như thế, Tiêu Phàm cũng không chịu không có việc gì, còn đang cố gắng khống chế đan điền khí hải cùng toàn thân bên trong tràn đầy hạo nhiên chính khí. Mặc kệ hắn luyện hóa bao nhiêu ngày địa thần thông, lôi điện chi lực cũng tốt, tinh viêm chi lực cũng tốt, quỷ thủy chi lực cũng được, cái này mậu thổ thuộc tính hạo nhiên chính khí thủy chung là hắn căn cơ sở tại, cũng là hắn chân chính bản nguyên chi lực. Chỉ cần một mực nắm trong tay bản nguyên chi lực, cuối cùng liền có thể đem hắn thiên địa thần lực đạo nhập chính đồ. Mắt thấy tiêu phàm sinh tử chưa biết, Âu Dương Minh Nguyệt cắn răng một cái, bỗng nhiên người nhẹ nhàng tiến lên, rỗi ra tiêm tiêm tố thủ, xanh thảm như tinh xảo ngón trỏ, chỉ về phía trước điểm ra, chính giữa tiêu phàm Nguyệt thiên trung. Cùng lúc đó, Âu Dương Minh Nguyệt toàn thân kim sắc lôi điện lấp lánh, một cỗ trí dương lôi điện chi lực, bỗng nhiên hướng tiến vào tiêu phàm thể nội. Cứ việc nàng cùng tiêu phàm có giết biệt mối thù, nhưng ở cái này dị giới tha hương, cát hung chưa biết. Nàng cần tiêu phàm còn sống, thêm một người liên thủ liền nhiều một phần lực lượng. Không nhưng, tiêu phàm mở tròn mắt, gấp vội kêu lên, chỉ tiếc, lúc này ngăn cản, đã tới không kịp, Âu Dương Minh Nguyệt thân thể mềm mại run lên, một cỗ to lớn hấp lực từ tiêu phàm thể nội lộ ra. Một mực hút lại ngón tay của nàng, trong khoảnh khắc, chỉ cảm thấy toàn thân lôi điện chi lực, lấy khó mà ngăn chặn tốc độ kinh khủng. Nhanh chóng hướng tiêu phàm thể nội quán thâu mà đi, tiêu phàm thân thể, phảng phất biến thành một cái động không đáy, ngay tại từng ngụm từng ngụm thôn vệ nàng thiên tân vạn khổ tu luyện được hảo dương thần lôi. Bất quá trong chốc lát, Âu Dương Minh Nguyệt Hồng nhuận gương mặt xinh đẹp liền trở nên thương bạch như tuyết. Mặc dù như thế, Âu Dương Minh Nguyệt vẫn chấn định như cố tự nhiên, vẫn chưa thẹn quá hóa giận, cũng không thất kinh, chỉ là mím chặt đôi môi, ngay cả vận ba lần kinh lực, muốn thoát khỏi tiêu phàm thân bên trên truyền đến to lớn hấp lực, ai ngờ đều không có hiệu quả chút nào, hạo dương thần lôi trôi qua tốc độ ngược lại càng lúc càng nhanh. Âu dương minh nguyệt trơn bóng trên chán, thấm xảy ra chút điểm đổ mồ hôi. Dạng này không được, chúng ta nhất định phải phối hợp tốt. Ta đếm 1, 2, 3, cùng đi, tiêu phàm nhẹ nói, dự bị, 1, 2, 3. Âu Dương Minh Nguyệt lần nữa một vận kinh lực, chỉ cảm thấy tiêu phàm thể nội cũng sinh ra một cỗ lực đàn hồi, lập tức liền đem nàng tinh xảo ngón tay bắn ra ngoài, rốt cuộc thoát ly tiếp xúc. Tại thoát ly tiếp xúc trong chấp nhóm này, Âu Dương Minh Nguyệt sinh sắn thân thể nhẹ nhàng lắc một chút, trong đầu có một chút cảm giác mê man. Trước nay chưa từng có, đối với Âu Dương Minh Nguyệt đến nói, đã không biết bao lâu chưa từng thể nghiệm qua loại này cảm giác hôn mê, quả thực mới lạ. Sau một khắc, Âu Dương Minh Nguyệt phi tốc lui ra, một mực thối lui đến hơn 10 trượng bên ngoài, cái này mới một lần nữa đứng vững bước chân, trong mắt cực nhanh hiện lên một vòng phức tạp dị thường ánh mắt giờ phút này tiêu phàm thể nổi ba loại lôi điện chi lực còn tại giao chiến bất quá tiêu phàm thần sắc dần dần trở nên khí định thần nhàn ánh mắt cũng biến thành trong suốt nguyên bản hoàn toàn lôi điện thân thể cũng dần dần bắt đầu một lần nữa hướng huyết nhục chi khu chuyển đổi giao chiến thiên bình đã tiến một bước hướng tiêu phàm nghiêng đối thiên lôi cùng mậu thổ thần lôi chiến thắng bất quá là vấn đề thời gian trọn vẹn hai canh giờ trôi qua phích lịch một tiếng Quấn quanh ở Tiêu Phàm thể đồng hồ cuối cùng một tia ngân sắc lôi điện, bỗng nhiên tiêu tán, đọ sức rốt cuộc thấy rốt cuộc. Chỉ thấy thời khắc này Tiêu Phàm, tinh thần phấn chấn, tinh lực sung mãn, toàn thân trên dưới, bảo quang lưu chuyển, thể nội ẩn ẩn lộ ra lôi điện chi lực uy áp, chân nguyên pháp lực, phảng phất lập tức dày đặc rất nhiều, lại không là vừa tiến giai nguyên anh trung kỳ tiêu chuẩn, cùng không ít tư thâm nguyên anh trung kỳ tu sĩ khách quan, cũng không kém bao nhiêu. Nhất là lôi điện chi lực uy áp, thậm chí làm cho Âu Dương Minh Nguyệt đều ẩn ẩn cảm thấy áp lực trong lòng cảm thấy bất an. Đặc biệt quan trọng chính là tiêu phàm thể nội cái này lôi điện chi lực mang theo cực kỳ rõ ràng mậu thổ thần lôi khí tức. Trước đó xuất từ ngân dược lôi bằng lôi điện chi lực trời sinh mang theo ba phân tà khí, bây giờ trải qua dạng này một quấy nhiễu, cái này ba phân tà khí tựa hồ bị loại trừ không ít, lôi điện chi lực trở nên càng thêm thuần túy chút. Âu Dương Minh Nguyệt là thúc đẩy lôi điện chi lực tông sư, nàng đương nhiên biết kể từ đó, thường thường liền mang ý nghĩa lôi điện chi lực uy lực nâng cao một bước. Lấy tiêu phàm tình hình đến xem, chỉ sợ cao hơn còn không chỉ một tầng lầu. Vẹn vẹn đọ sức thần thông sấm sét tiêu phàm đã không chút nào tại tầm thường nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ phía dưới. Loại này thi đơn đột phá tình hình, xuất hiện tại tiêu phàm trên thân cũng không phải lần đầu. Âu Dương Minh Nguyệt đã không cảm ứng được kia hai đầu lôi thú khí tức, không hề nghi ngờ, hai đầu lôi thú sớm đã cùng mậu thổ thần lôi bản nguyên hỗn làm một thể, bị tiêu phàm luyện hóa hết. Nhìn qua thần hoàn khí túc, tinh thần phấn chấn tiêu phàm, Âu Dương Minh Nguyệt đột nhiên cảm giác được, cái này vô cực môn nhân tài mới nổi, còn ẩn giấu đi rất nhiều bí mật, khó mà điều tra. Có lẽ, người này thật chính là tiền bối tổ sư chỗ dự đoán cái kia sẽ để cho vô cực môn Đông Sơn tái khởi 10.000 năm kỳ tài. Đó là dạng gì thánh linh huyết mạch, Âu Dương Minh Nguyệt nhịn không được hỏi một câu. Tại tiêu phàm thể nội ẩn giấu đi trời giống chim trời sinh thánh linh cường đại huyết mạch, việc này có tất phải hiểu rõ, quả thật như thế, có lẽ không cần mang thành long, cũng giống vậy có thể cảm nhận được thánh linh chi huyệt vị trí. Bởi vì Âu Dương Minh Nguyệt hiện tại chưa cảm ứng được mang thành long thể bên trong ấn ký, có lẽ tại thông qua không gian thông đạo thời điểm, mang trưởng quỹ đã vẫn lạc rơi, có lẽ bị không gian phong bạo bay tới cực kỳ nơi xa xôi, vượt qua phạm vi cảm ứng, nhất thời bán hội, căn bản là không cách nào tụ hợp. Ngân dược lôi bằng tiêu phàm cũng không có dấu diếm, lợi ít mà ý nhiều đáp. Trong cơ thể hắn có ngân dược lôi bằng nội đan, lại hai lần nuốt ngân dược lôi bằng máu tươi, kích phát thánh linh chi lực, nói mình có được ngân dược lôi bằng huyết mạch, cũng không coi là nhiều không hợp thói thường. Âu Dương Minh Nguyệt ánh mắt lóe lên một vòng kinh ngạc. Dù coi như tại huyền linh thượng giới, ngân dược lôi bằng cũng tại thánh linh bên trong xếp hạng hàng đầu, nhất là trời giống chim thánh linh, ngân dược lôi bằng càng là đại danh đỉnh đỉnh, cùng danh khí vang dội nhất kim sĩ đại bằng là tử địch. Là gần với thiên phượng trời giống chim trời sinh yêu linh nhưng ngân dực lôi bằng lại trời sinh liền mang theo mấy phân tà khí. Lại không nghĩ tới, vô cực đệ tử thể nội, vậy mà mang theo ngân dực lôi bằng huyết mạch. Âu Dương Minh Nguyệt lập tức liền đem trong lòng kinh ngạc thu vào, từ tốn nói, trải qua những này gột rửa về sau, trong cơ thể ngươi lôi điện chi lực, thuộc tính sẽ càng thêm tinh khiết. Mặc dù không phải trí dương lôi điện, lại có khả năng chuyển biến làm hậu thổ thần lôi, cũng là ngũ hành thần lôi một trong nàng tự nhiên nhìn ra được, tiêu phàm công lực lớn tiến vào, cái này có sẵn tiện nghi nhặt phải cái không tiểu. Tiêu phàm nhìn nàng một chút, nói, tại hạ xác thực nhặt cái tiện nghi. Bất quá xin thứ cho tại hạ nói thẳng, đại trưởng lão tình hình, rất không lạc quan Âu Dương Minh Nguyệt dưới mắt chân nguyên pháp lực hao tổn đến kịch liệt, vừa rồi nàng xuất thủ giúp đỡ thời điểm. Tiêu phàm đã sớm đem trong cơ thể nàng tình hình điều tra phải nhất thanh nhị sở, biết nàng thương thế rất nặng. Hẳn là tại thiên tri cuối cùng, ngạnh giang nhiễm lực lão tổ một kích bị thương vừa rồi cùng thiên lôi giữ lẫn nhau không dưới liên tục hai lần ứng đối lôi thú tiến công cũng thụ thương không nhẹ âu dương minh nguyệt từ tốn nói người muốn nhìn chuyện cười của ta a à? tiêu phàm không khỏi sửng sốt một chút hắn là thực tế không nghĩ tới âu dương minh nguyệt sẽ nói lời như vậy xem ra chính mình thật không nên quên giới tính của nàng chỉ cần là nữ nhân liền không có không sĩ diện càng là chật vật thời điểm càng là sĩ diện nghĩ rõ ràng điểm này tiêu phàm liền là nín cười nói đại trưởng lão hiểu lầm Ta là lang trung thầy thuốc nhân tâm câu nói này. Ngươi chắc là nghe nói qua ha. Âu Dương Minh Nguyệt hừ một tiếng, cũng không để ý tới. Dưới chân độn quang cùng một chỗ, liền hướng không trung bay đi. Tiêu Phàm theo sát phía sau, bầu trời là màu xám, toàn bộ thương khung đều bị nặng nề mây xám bao phủ, dù coi như Tiêu Phàm đem Thiên Nhãn Thần Thông vận làm đến cực hạn, cũng khó có thể cùng xa. Ánh mắt quét qua, chỉ có thể nhìn thấy trái đen dãy núi, cùng đã sớm bị lôi điện đánh chết cây cối một chỗ đất chết, địa mạch linh khí cực kỳ yếu kém. Mấu chốt là, bốn phương tám hướng đều không nhìn thấy cuối cùng, không biết hẳn là đi về nơi đâu. Tây Bắc, Chốc Lát, Âu Dương Minh Nguyệt cùng Tiêu Phàm đồng thời nói. Hai vị đại thuật sư xem bói kết quả hoàn toàn nhất trí. Mặc dù nơi này chẳng những tràn ngập không gian cấm chế chi lực, đối xem bói thôi diễn cũng có được cực mạnh sức áp chế, lại còn chưa đủ lấy hoàn toàn áp chế Âu Dương Minh Nguyệt cùng Tiêu Phàm dạng này bói toán tông sư. Lập tức hai người một trước một sau, kề sát mặt đất, hướng phía tây bắc hướng phi đi. Nơi đây tràn ngập không gian cấm chế này, càng là ở trên không phi đột, cấm chế chi lực càng mạnh. Mà lại, đối tình hình nơi này hoàn toàn không hiểu rõ, không biết tại cái này cháy đen đại địa phía dưới, đến cùng còn ẩn giấu đi cái dạng gì nguy hiểm, cũng không rõ ràng tại nặng nề mây xám ở giữa, phải chăng cất giấu hung cầm mãnh thú, không chung phi đột, nguy hiểm hệ số quá lớn. Hay là chú ý cẩn thận vi diệu, nguyên bản lấy Âu Dương Minh Nguyệt Thương thế mà nói, tốt nhất là ngay tại chỗ đả tọa điều tức luyện hóa đan dược tiến hành trị liệu nhưng dưới mắt cái này đất chết rõ ràng không thích hợp chữa thương đả tọa âu dương minh nguyệt dạng này đỉnh tiêm đại tu sĩ chữa thương điều tức cần thiết địa mạch linh khí cực kỳ to lớn bình thường linh mạch linh tuyền căn bản cũng không đủ để trèo trống rời đi trước cái này đất chết lại nói bất quá tiêu phàm hay là đưa cho âu dương minh nguyệt một viên thuốc âu dương minh nguyệt cũng không hỏi thăm tiếp tới nhìn cũng không nhìn ngửa cổ một cái liền nuốt xuống dưới chân không ngừng chút nào, tiếp tục hướng tây bắc bay đi. Ở nơi như thế này, hai người tốc độ bay tự nhiên không có khả năng quá nhanh, trọn vẹn 30 phút sau quá khứ, cũng chưa thoát ra bao xa. Xa xa, có ba đầu bóng đen cũng tới lúc gấp rút nhanh hướng bên này bay vụt mà tới. Đi đầu một người, toàn thân áo đen, thân cao hơn một trượng, quanh thân hắc vụ quấn, thấy không rõ chân thực diện mạo, khí tức trên thân cực kỳ quỷ dị, quỷ khí âm trầm, rất rõ ràng tu luyện chính là cực kỳ cao minh quỷ đạo công pháp hết lần này tới lần khác lại tại um tùm quỷ khí bên trong lộ ra một cỗ cực kỳ khí tức bá đạo, khiến người gặp một lần phía dưới, liền là dùng mình, trong lòng lật lật. Theo sát phía sau một người, còm nhom, trên mặt bao da lấy xương cốt, tựa như khô lâu, hốc mắt hãm sâu, hai mắt chỗ chính là hai cái lỗ đen, lỗ đen chỗ sâu, có hai điểm lục sắc quỷ hỏa không ngừng nhảy vọt, cùng đại hàn áo đen đồng dạng, toàn thân trên dưới quỷ khí âm trầm. Cuối cùng người kia thì càng là quái dị, thân cao tới hai trượng ra mặt, toàn thân ngân quang lóng lánh, ngay cả tóc đều là màu bạc trắng, từng cây dựng đứng, vô số mảnh khảnh hồ quang điện, tại tóc của hắn ở giữa xoẹt xoẹt mà vang lên. Từ đầu đến chân, đều hồ quang điện lượn lờ. Đây là một cái điện nhân, tư huynh, vừa rồi lôi linh cốc trung tâm giống như phát sinh kịch chiến, hẳn là có người nào, đoạt tại chúng ta đằng trước, xông tiến vào nơi này. Kia còm nhom khô lâu nhân một bên cấp tốc đi đường, vừa nói, thanh âm âm lãnh, nghe vào người trong lỗ tai rất không thoải mái đi đầu đại hán áo đen chưa mở miệng, kia thân cao hai trượng to lớn điện nhân liền ông ông nói, Diêm nhị ca, cái này lôi linh cốc thế nhưng là chúng ta lôi linh đảo cấm địa, ai sẽ không có việc gì hướng trong này xông loạn. Nơi này thiên lôi chi lực cùng mậu thổ thần lôi, cũng không phải nói chơi vui, liền xem như đan mỗ, cũng không dám khinh thường. Lần này nếu không phải tư đại ca mời, muốn bắt kia hai đầu lôi thú, đan mỗ nhưng không nguyện ý chạy đến cái này đất chết tới đại hán áo đen cười ha ha một tiếng, nói, đa tạ đan hiền đệ cao thượng, nếu không phải giao diện đại chiến đã mở ra, tư nào đó cũng không vội mà muốn nắm kia hai đầu lôi thú. Nguyên bản ngươi dự định để bọn chúng ở đây lại nuôi số lượng 10 năm, ai ngờ giao diện thông đạo lại mở ra phải nhanh như vậy. Mặc dù chúng ta Lôi Linh Đảo không có tại nhóm đầu tiên trưng tập trong danh sách, làm sao biết nhóm thứ hai trưng tập danh sách có không có chúng ta? Hay là sớm làm chuẩn bị tốt, tránh khỏi sự đáo lâm đầu, luống cuống tay chân tư huynh, ngươi thật có nắm chắc khống chế kia hai đầu lôi thú a? Loại này thiên địa dị thú, tiềm năng không thể đo lường, sợ ý một chút, ngược lại bị bọn chúng làm bị thương còm nhom khô lâu nhân có chút lo âu nói, dù sao chúng ta tu luyện là quỷ đạo công pháp, kia hai đầu lôi thú, ngay cả đan hiền đệ cũng không nguyện ý đụng đại Hàn áo đen cười cười, nói, cái này, huynh đệ liền không cần lo lắng, ngu huynh nhà mình hiểu được. Mặc dù nói, lôi điện chi lực là quỷ đạo công pháp khắc tinh, nhưng ở chúng ta Lôi Linh Đảo, kia lại coi là chuyện khác. Mặc kệ là ngươi diêm huynh đệ hay là ngu huynh chúng ta ai là e ngại lôi điện chi lực. Lần này bắt lấy kia hai đầu lôi thú, chỉ có có ba đến thời gian 5 năm, liền có thể thuần phục. Cùng đi toa ma giới, tuyệt đối là thượng giai tốt giúp đỡ, khẳng định sẽ để cho toa ma giới những tên kia, mở rộng tầm mắt ngôn từ bên trong, không khỏi đắc ý. Một cái quỷ đạo tu sĩ, lại thúc đẩy lôi thú đối địch, quả nhiên là để người không tưởng tượng được. Đúng lúc này, kia thân cao hai trượng điện nhân bỗng nhiên phát ra cảnh cáo thanh âm, Đại Hàn áo đen cùng Khô Lâu Nhân đều không hẹn mà cùng đè lại độn quang, hơi nghi hoặc một chút nhìn sang. Điện nhân sau mi nhíu chặt, mắt nhìn chỗ xa, trầm giọng nói, có người tới, một nam một nữ, tựa như là hai danh chính nói bên trong người. Điện nhân cảnh giới mặc dù là trong ba người thấp nhất, nhưng ở cái này đặc thù Lôi Linh chi địa, hắn cảm ứng lại là mạnh nhất, thần niệm chi lực điều tra phạm vi vượt xa tu sĩ khác. Người trong chính đạo, Đại Hàn áo đen cùng Khô Lâu Nhân không khỏi liếc nhau một cái rất có điểm khó có thể tin đan hiền đệ có lầm hay không chúng ta cái này lôi linh đảo thế nhưng là có thật lâu chưa từng thấy qua tu sĩ chính đạo khô lâu nhân hơi kinh ngạc nói diêm nhị ca là không tin được huynh đệ a à. điện nhân ông ông hỏi ngược lại nhưng cũng đều duyệt chi ý cho thấy phải ba người ở giữa giao tình có chút thâm hậu khô lâu nhân lắc đầu nói hiền đệ không nên hiểu lầm Ngu huynh tuyệt không ý này chỉ là hai người này vì sao từ cấm phân biệt ra đại hàn áo đen cũng đồng dạng có này nghi vấn tu sĩ chính đạo đã tiến vào lôi linh cốc lại như thế nào còn có thể sống sót mà đi ra ngoài theo lý sớm đã bị thiên lôi chém thành cho bụi điện nhân nhíu mày nói đến cùng là chuyện gì xảy ra ta cũng làm không rõ ràng nhưng cái này tu vi của hai người cảnh giới cực cao không tại người ta phía dưới nói không chừng vừa rồi trong cốc thiên tượng chính là bị bọn hắn đưa tới ổ kia liền có chút ý tứ chúng ta không ngại ở đây cùng một các loại làm rõ ràng lại nói đại hán áo đen vô cùng có quyết đoán. lúc này ống tay áo lắc một cái, một cỗ hắc vụ mãnh liệt mà ra, đem ba người đều bao phủ trong đó. lập tức cùng xung quanh hoàn cảnh hòa làm một thể, rốt cuộc không phân khác biệt. từ bên ngoài nhìn, chính là một đoàn đen nhánh đất khô cằn. quả nhiên là cực kỳ cao minh ẩn nấp chi thuật. tư huynh muốn lưu lại cái này hai danh chính nói tu sĩ a. À. khô lâu nhân hỏi có gì không ổn, đại hán áo đen hỏi ngược lại, hắc hắc, không ổn ngược lại là không có có gì không ổn chỉ bất quá chúng ta mới vừa cùng người trong chính đạo minh thệ ước bãi binh ngưng chiến cái này liền vạch mặt vạn nhất các lão tổ truy cứu tới lại cũng không tốt sao nộp hừ hừ bọn hắn người trong chính đạo đi tới lôi linh đảo trước đó một cái bắt chuyện đều không đánh kia là bọn hắn trước phá hư quy củ các lão tổ thật muốn truy cứu cũng là bọn hắn không để ý tới có cái gì tốt lo lắng tư huynh nói đúng ngược lại là ta nghĩ nhiều không lâu sau đó âu dương minh nguyệt cùng tiêu phàm liền tới đến phụ cận phía trước là một chỗ sơn cốc hẹp dài, kéo dài không biết bao nhiêu dặm, hai bên sơn phong dốc đứng, địa thế cực kỳ hiểm trở. Âu Dương Minh Nguyệt không chút do dự, liền hướng trong sơn cốc bay đi, vừa vừa tiếp cận sơn cốc, bỗng nhiên bỗng nhiên đè lại độn quang, dừng ở nơi đó, gương mặt xinh đẹp ngậm xương, hai mắt nhắm lại, phía bên phải bên cạnh một mảnh đen nhánh đất khô cằn chỗ quét tới, lãnh đạm nói, người nào tránh ở nơi đó, ra. Ha ha, đạo hữu thật mạnh thần niệm chi lực, từ nào đó điểm này ẩn nấp chi thuật, quả nhiên không thể gạt được đạo hữu pháp nhãn. Một cái nghe vào cực kỳ cởi mở tiếng cười, bỗng nhiên vang lên, đất khô cằn chỗ hắc vụ cuồn cuộn, dần dần hiện ra ba cái bóng người tới. Đi đầu một người, chính là tên kia tu luyện quỷ đạo công pháp đại hán áo đen, vẫn như cố toàn thân hắc vụ quấn, trên thân thình lình lộ ra nguyên anh hậu kỳ cường đại linh áp. Một tên nguyên anh hậu kỳ quỷ đạo đại tu sĩ, Diêm Nhị ca cùng Đan Hiền đệ, tại Âu Dương Minh Nguyệt cùng Tiêu Phàm trong mắt, cũng là hai cái chính công quái vật kia còm nhom khô lâu nhân diêm nhị ca cho tiêu phàm cảm giác, cùng đại hàn áo đen hoàn toàn khác biệt. Trên người người này cũng không có loại kia lượn lờ hắc phụ, tương phản hai tay kỳ dài, vượt xa khỏi người bình thường tay dài tỷ lệ, trần trụi bên ngoài hai cánh tay, màu sắc cháy đen, phảng phất chính là hai đầu hong khô thịt khô. Tiêu phàm liếc thấy được đi ra, người này chẳng những tu luyện là quỷ đạo công pháp, mà lại căn bản cũng không phải là một người sống, mà là một bộ tử thi luyện thi, tiêu phàm trong đầu cực nhanh hiện lên như thế một cái tên. Tại thương khung núi thế giới ngầm, hắn từng gặp được không ít luyện thi, nhục thân cường hoành, cứng rắn vô so. Mặc dù đẳng cấp đều rất thấp, diệt giết cũng có chút không dễ. Trước mắt cỗ này luyện thi, lại có chừng nguyên anh trung kỳ cảnh giới. Thậm chí đã là nguyên anh trung kỳ đại thành, chỉ kém một bước cuối cùng, liền muốn bước vào hậu kỳ đại tu sĩ hàng ngũ. Dạng này cao giai luyện thi, tiêu phàm còn chưa bao giờ thấy qua mà cái kia thân cao hai trượng điện nhân cũng làm cho tiêu phàm tầm mắt mở rộng không nghĩ tới vừa mới luyện hóa hai đầu lôi thú kết quả lại ở đây đụng phải một cái điện nhân bất quá người này cùng lôi thú có rõ ràng khác nhau lôi thú là thuần lôi điện chi lực huyến hóa thành hình thiên địa dị thú người này lại là huyết nhục chi khu chỉ bất quá tu luyện một loại cực đặc thù thần thông sấm sét, cứ thế đem chính mình cũng biến thành một cái toàn thân lôi lóng lánh điện nhân hết lần này tới lần khác người này tu vi cũng không thấp cùng cô kia luyện thi đồng dạng có nguyên anh trung kỳ đại thành tiêu chuẩn, cho người ta một loại cảm giác hết sức nguy hiểm. Hiển nhiên, cái này cùng hắn tu luyện đặc thù thần thông sấm xét mật thiết tương quan. A, à, hai vị đạo hữu rất là lạ mặt a, à, hẳn không phải là chúng ta Lôi Linh đảo tu sĩ a. À. Lại không biết hai vị từ đâu mà đến, đến đây có gì muốn làm? Đại Hàn áo đen không e dè, nhìn từ trên xuống dưới Âu Dương Minh Nguyệt cùng Tiêu Phàm, cao giọng hỏi, Lôi Linh đảo, Tiêu Phàm lập tức trong đầu cực lực lục soát, nhưng rất nhanh liền xác định tại trí nhớ của mình bên trong, không có dạng này một chỗ địa danh. Mặc dù Nam Châu đại lục cực kỳ rộng lớn, tiêu phàm nhiều năm như vậy nhưng cũng siêu tập đến đại bộ phận phân địa đồ. Mà kia mấy chỗ không có địa đồ cấm địa cùng cực kỳ xa xôi man hoang đại địa, tiêu phàm chỉ ít cũng đã được nghe nói nó đại danh đỉnh đỉnh. Nhưng mà đều không có lôi linh đảo, từ Âu Dương Minh Nguyệt trên mặt thần sắc đến xem, nàng tựa hồ cũng không có tìm được thích hợp đáp án. Đây là một cái vượt qua bọn hắn nhận biết địa vực hẳn là đã đến thất dạ giới. Ngay sau đó, tiêu phàm trong đầu lại toát ra một cái ý niệm như vậy. Khả năng này cực cao, dù sao tại thiên tri cuối cùng, vì xông ra vòng vây, né qua nhiễm lực lão tổ truy sát. Hắn là nghịch chuyển không gian thông đạo hướng đi, mặc dù nghịch chuyển phải không phải đặc biệt triệt để, nhưng bị hỗn loạn không gian chi lực đưa đến thất giả dạ giới đến, lại vô cùng có khả năng. Âu Dương Minh Nguyệt từ tốn nói, cái này lôi linh đảo là tư đạo hữu tài sản riêng A. Người khác tới không được, Đại hàn áo đen khẽ giật mình, lập tức ngửa mặt lên trời cười to, âm thanh trấn khắp nơi. Ha ha, hảo hảo, hỏi rất hay. Đạo hữu không hổ là người trong chính đạo, ngạo khí cực kỳ. Nếu như thế, hai vị nhưng lại lén lút chạy đến lôi linh chi địa tới làm cái gì? Chẳng lẽ không biết, cái này lôi linh chi địa, là chúng ta lôi linh đảo cấm địa A. Mặc dù giao diện đại chiến mở ra, chính ma hai đạo minh thệ ước, bãi binh ngưng chiến, nhất trí đối phó toa ma giới nhưng hai vị đạo hiếu chui vào lôi linh chi địa, trước đó không cho tư nào đó chào hỏi, lại là đạo lý gì? Chẳng lẽ coi là chính ma hai đạo ngưng chiến, liền có thể không kiêng nể gì cả không thành? Đại hàn áo đen mặc dù vẫn như cố cười ha hả, thanh âm lại lạnh xuống, tràn đầy chất vấn chi ý. Tựa hồ một lời không hợp, liền muốn động thủ, Âu Dương Minh Nguyệt cùng tiêu phàm không chịu được liếc nhau một cái. Quả nhưng đã đến thất dạ giới, khó trách trước mắt ba người này đều đều hình thù kỳ quái, không giống như là toa ma giới tu sĩ. Chỉ bất quá, nghe người này ý trong lời nói, thất dạ giới cũng có chính ma nói chi phân. Cái này ở trong sách cổ lại rất hiếm thấy đến ghi chép. Dù sao lần trước giao diện đại chiến cách này thực tế quá mức xa xôi, mấy vạn năm trước phát sinh sự tình, rất nhiều cổ tịch đều triệt để chôn vùi. Tại toa ma giới tu sĩ trong ấn tượng, vô luận là thất dạ giới, hay là huyền ta giới cao cổ giới cùng giới diện khác tu sĩ, không có chỗ nào mà không phải là tà ác chi đồ cần biết năm đó trận đại chiến kia, toa ma giới kém chút bị diệt tộc, như thế nào lại đối giới diện khác tu sĩ có tốt đánh giá. Âu Dương Minh Nguyệt nhìn qua đại hàn áo đen, lạnh nhạt nói, tư đạo hiếu, chúng ta hay là mạnh ai nấy làm đi, không có tất muốn ở chỗ này tranh đua miệng lưỡi, bạch bạch chậm chế tốt đẹp thời gian đại hàn áo đen cười ha ha một tiếng, nói, đạo hiếu nói đúng, xác thực không cần thiết nói nhảm chậm chế thời gian. Đã hai vị đạo hiếu như thế không đem tư nào đó để vào mắt, từ con nào đó tốt lĩnh giáo đạo hữu tuyệt kỹ Âu Dương Minh Nguyệt sắc mặt hơi hơi trầm xuống một cái, một cỗ cường đại uy áp từ trong cơ thể nàng lộ ra. Cho tới nay, bất kể là ai hướng nàng khiêu chiến, Âu Dương Minh Nguyệt còn chưa hề lùi bước qua. Dù là đây là đang thất dạ giới, cũng tuyệt không ngoại lệ. Luyện thi diêm nhị ca trên mặt hai cái lóng lánh quỷ hỏa lỗ thủng đen, lại thẳng tắp tiếp cận tiêu phàm, lạnh lùng nói, vị đạo hữu này luyện thể chi thuật bất phàm, có dám cùng diêm mỗ phân cái cao thấp. Cao giai luyện thi có đủ loại quỷ dị thần thông, nhưng trong đó nhất khiến người khác sâu ấn tượng, chính là luyện thi nhục thân cực nó cường hãn, thậm chí một ít lực công kích hơi yếu pháp bảo cực phẩm, đều rất khó mở ra luyện thi nhục thân. Cái này luyện thi rõ ràng cảm nhận được tiêu phàm thể nội lộ ra hoành luyện khí hơi thở. Cùng tiêu phàm thẳng tắp dáng người cùng tuấn lãng ngoại hình, thực tế không thế nào giáp với. Tiêu phàm cười cười, thân thể nhẹ nhàng phía bên trái bên cạnh phiêu mở mấy trượng xa, cùng diêm nhị ca xa xa tương đối, khí định thần nhàn, không khẩn trương chút nào vẻ sợ hãi. To lớn điện nhân vẫn đứng tại chỗ bất động, tựa hồ dự định trước ở một bên lược trận. Đan hiền đệ, người đi hiệp trợ diêm hiền đệ, trước đem kia hậu sinh cầm xuống lại nói, nữ tử này, ta tới đối phó lập tức, điện nhân vang lên bên tai đại hàn áo đen truyền âm thanh âm. Điện nhân ánh mắt quét qua, không rên một tiếng liền hướng bên kia phi độn quá khứ, cùng diêm nhị ca thành thế đối chọi, đem tiêu phàm vây vào giữa. Mặc dù bọn hắn đều rất rõ ràng, chân chính cường địch là trước mắt tên này nhìn qua xinh đẹp như hoa tóc trắng nữ tử, nhưng đại hàn áo đen sách lược, không thể nghi ngờ hết sức chính xác. Đánh trận tiêu diệt, nhất định phải trước từ yếu địch vào tay. Tập trung ưu thế tuyệt đối lực lượng, lấy thế lôi đình vạn quân, lập tức đem yếu nhất địch nhân tiêu diệt, sau đó lại tập trung hết thảy lực lượng, tiêu diệt cường địch. Tiêu diệt từng bộ phận, cùng đã đạt đến tại Nguyên Anh hậu kỳ trạng thái đỉnh phong Âu Dương Minh Nguyệt tương đối mà nói, vừa mới đặt chân Nguyên Anh trung kỳ chưa lâu, xa chưa đạt tới trung kỳ cảnh giới đại thành tiêu phàm, không thể nghi ngờ là yếu địch. Lấy hai tên nguyên anh trung kỳ đại thành tu sĩ tả hữu giáp công, cái này trẻ tuổi hậu bối hạ tràng, có thể nghĩ. Hiện tại mấu chốt là, hai người bọn họ cần tốn bao nhiêu thời gian đến diệt sát cái này hậu sinh, đại hàn áo đen phải chăng có thể cuốn lấy Âu Dương Minh Nguyệt thời gian lâu như vậy, mà không để nàng thừa cơ chạy thoát. Mặc dù Âu Dương Minh Nguyệt nhìn qua thụ thương không nhẹ, khả năng không lớn đánh bại cùng là hậu kỳ đại tu sĩ đại hàn áo đen, nhưng thật muốn thoát thân mà đi, chỉ bằng vào đại hàn áo đen một người, cũng chưa chắc liền có hoàn toàn chắc chắn lưu lại nàng. Đối với đại hàn áo đen mà nói, thôn vệ một tên Nguyên Anh hậu kỳ chính đạo đại tu sĩ Nguyên Anh tinh huyết, thế nhưng là so bất luận cái gì Linh Đan Diệu Dược đều muốn thập toàn đại bổ. Có lẽ như vậy đạt đến hậu kỳ đại tu sĩ đỉnh phong cảnh giới cũng cũng chưa biết. Về phần kia hậu sinh huyết nhục tinh hồn, cũng là rất không tệ thuốc bổ, tin tưởng đại hàn áo đen ăn như gió cuốn về sau, tất nhiên sẽ cấp hai người bọn họ đầy đủ thù lao. Lôi linh đảo tư lão quái, cho tới bây giờ đều không phải cái hẹp hòi ra hỏa. Âu Dương Minh Nguyệt chỉ là lẳng lặng cùng đại hán áo đen rằng co, đối với cái này ba tên thất giả giới tu sĩ cấp cao trước diệt yếu địch sách lược, không thèm để ý chút nào, mảy may đều không có muốn đi giúp một thanh manh mối, tựa hồ càng không muốn lập tức thoát thân mà đi. Ngay cả đại hán áo đen đều có chút nghi hoặc, trên mặt hiện lên một vòng vẻ kinh ngạc. Hắn thực tế không nghĩ ra được, Âu Dương Minh Nguyệt bởi vì gì chấn định như thế tự nhiên, lòng tin mười phần. Đạo hữu họ gì đại danh, xuất từ môn gì gì phái. Nếu như cùng ta lôi linh đảo có chút nguồn gốc, ngược lại cũng không phải là không thể hóa thù thành bạn. Mắt thấy bên kia vẫn không có động thủ, đại hàn áo đen cũng không nóng nảy, chốc lát, mở miệng hỏi. Cứ việc Âu Dương Minh Nguyệt có thương tích trong người, một đôi một, hắn cũng vẫn như cũng không có gì nắm chắc tất thắng. Đã Âu Dương Minh Nguyệt không có ý định thoát thân mà đi, đại hàn áo đen từ cũng vui vẻ phải nhàn nhã, không ngại trước kéo vài câu việc nhà, cùng bên kia thu thập trẻ tuổi hậu sinh lại nói. Âu Dương Minh Nguyệt tiếc lời nói như vàng, môi đỏ đóng chặt, không nói một lời. Nàng vốn cũng không phải là nói nhiều người, bên kia toa, ba người cũng lại yên lặng, họ diêm luyện thi hai mắt gắt gao tiếp cận tiêu phàm, chậm rãi đem hai tay giơ lên, mười ngón thon dài, móng tay thật dài lóng lánh ô ánh sáng đen chạch, một cỗ khó người tanh hôi chi khí, đập vào mặt. Kim thanh sắc quang mang lóe lên, vảy rồng giáp nổi lên, vô thanh vô tức đem tiêu phàm toàn thân đều bao vây lại, chỉ lộ ra con mắt cái mũi cùng miệng, cũng một mực tiếp cận đối diện luyện thi. Tiêu phàm mặc dù tự tin mình luyện thể chi thuật tuyệt không tại luyện thi cường hoành thịt dưới khuôn mặt, nhưng thân ở dị giới, hay là chú ý cẩn thận vi diệu. Huống chi, bên người còn có một tên nhìn chằm chằm điện nhân. a à, vảy rồng giáp, luyện thi trong mắt tiên diễm ngọn lửa trong chớp nhoáng cấp tốc nhảy lên mấy lần. Điện nhân to lớn trên mặt, cũng lộ ra thần sắc tham lam diệt sát tiểu tử này về sau coi như khác thù lao đều không có vẻn vẹn bộ này khôi giáp liền vẫn như cũ đầy đủ đền bù suy một đạo tinh xảo kim sắc thiểm điện từ âu dương minh nguyệt giữa ngón tay bỗng nhiên bắn ra mà ra không có dấu hiệu nào âu dương minh nguyệt liền xuất thủ tại tất cả mọi người cho là nàng tuyệt sẽ không đoạt trước xuất thủ thời điểm tại tất cả mọi người đang chờ luyện thi cùng tiêu phàm ở giữa thời điểm đụng chạm âu dương minh nguyệt chợt bộc phát cái này một cái xuất thủ như trước vẫn là điển hình Âu Dương Minh Nguyệt thức phong cách, nhìn như tinh xảo kim sắc phích lịch, mỗi hướng về phía trước một tấc liền lớn mạnh một phân, Âu Dương Minh Nguyệt cùng đại hàn áo đen, cách xa nhau bất quá hơn 10 trượng, cái này hơn 10 trượng khoảng cách, thiểm điện trước mắt là tới, cũng đã phóng đại vì lớn bằng cánh tay, mang theo khiến người run sợ khí tức khủng bố. Khoảng cách gần như thế, Âu Dương Minh Nguyệt xuất thủ trước lại không có chút nào báo hiệu, đại hàn áo đen tu vi lại cao, cũng không có chút nào né tránh chỗ trống kim sắc phích lịch chuẩn xác vô cùng oanh chúng hắn trên đỉnh đầu, thấu thể mà vào. Oanh một tiếng, đại hàn áo đen thân thể cao lớn nháy mắt liền nổ bể ra tới. Bị hạo dương thần lôi chính diện đánh chúng, kết quả như vậy không chút huyền niệm. Âu dương minh nguyệt hai mắt, lại bỗng nhiên bắt đầu híp mắt. Rõ ràng thân thể đã hoàn toàn nổ tung, biến thành cuồn cuộn hắc phụ, đại hàn áo đen sinh mệnh khí tức, nhưng cũng không có mảy may suy yếu, ngược lại trở nên càng thêm cuồng bạo. Kia làm người ta trong lòng rung động bất an bá khí, càng là tứ tán tràn ngập ra, quỷ khí âm trầm. Âu Dương Minh Nguyệt không chút do dự, năm ngón tay luân chuyển, từng đạo kim sắc phích lịch đạn nhảy bay bắn ra, nhanh chóng vô cùng ở giữa không trung biến thành một trương kim sắc lưới điện, hướng lăn lộn phun trào sương mù màu đen, bao phủ xuống. Đối phương đã cũng là nguyên anh hậu kỳ quỷ tu, Âu Dương Minh Nguyệt cũng không có trông cậy vào vừa ra tay liền có thể chế trụ hắn. Dù coi như nàng chưa từng thụ thương, ở thời kỳ mạnh mẽ nhất, cái này cũng không thực tế. Mỗi cái hậu kỳ đại tu sĩ đều có tuyệt kỹ của mình. Lần nữa vượt quá mọi người dự kiến, kim sắc lưới điện không tốn sức chút nào. Liền đem sương mù màu đen bao khỏa trong đó, phích lịch không ngừng bên tai. Chọn vẹn thời gian một chén trà quá khứ, kim sắc lưới điện tại dần dần biến mất, lăn lộn phun trào sương mù màu đen hướng ở giữa một góc, trong nháy mắt lại hóa thành đại hàn áo đen, khí định thần nhàn. Không có bị thương chút nào dấu hiệu, hắc hắc, thật là tinh thuần trí dương lôi điện, ta liền kỳ quái hơn, tại thất dạ giới, lại có người có thể tu luyện ra dạng này tinh thuần đến cực điểm trí dương lôi điện hơn nữa còn là một tên nữ tu nói thật đạo hữu thật để ta lau mắt mà nhìn đại hàn áo đen nhìn qua âu dương minh nguyệt nói lắc đầu liên tục mặt mũi tràn đầy đều là vẻ không hiểu âu dương minh nguyệt sau mi có chút nhào lên lạnh lùng hỏi người tu luyện là dạng gì quỷ đạo công pháp nguyên bản trí dương lôi điện là thế gian hết thảy quỷ vật khắc tinh toa ma giới quỷ tu đối hạo thiên tông Thái ất môn những này tu luyện đến dương thần lôi tông môn, kính sợ dị thường, bình thường không dám hướng những tông môn này truyền nhân sinh sự. Nhưng mà trước mắt tên này đại hàn áo đen, vậy mà mảy may cũng không e ngại trí dương lôi điện. Càng đừng nói khắc chế, đạo hữu là biết rõ còn cố hỏi, hay là đối với chúng ta lôi linh đảo thật hoàn toàn không biết gì. Dùng thần thông sấm xét đối phó lôi linh đảo tu sĩ. Đạo hữu khẳng định sẽ thất vọng, đại hàn áo đen cười lạnh nói có lẽ cái khác quỷ đạo công pháp đều e ngại thần thông sấm sét nhưng lôi linh đảo tu sĩ tuyệt đối là ngoại lệ tại lôi linh đảo bên trên bọn hắn không giờ khác nào không tiếp nhận lôi điện tẩy lễ đối lôi điện chi lực sớm đã rất quen thuộc cũng tu luyện ra trọn vẹn ứng đối thần thông sấm sét công pháp trên đời còn có dạng này kỳ là quỷ đạo công pháp dù coi như là âu dương minh nguyệt nghe nhiều biết rộng cũng là lần đầu nghe nói kỳ thật đại hàn áo đen lời này cũng có chút tận lực phóng đại thành phân ở bên trong hắn cũng chưa hoàn toàn không sợ trí dương lôi điện chi lực chỉ bất quá lần này xâm nhập lôi khu ý đồ bắt hai đầu lôi thú hắn làm cực kỳ chuẩn bị đầy đủ tránh xét pháp bảo tùy thân mang theo làm hắn chống cự thần thông sấm xét năng lực nâng cao một bước âu dương minh nguyệt sắc mặt âm trầm xuống trí dương lôi điện cùng quỷ đạo công pháp chính là khắc chế lẫn nhau bây giờ nàng hạo dương thần lôi không làm gì được đối phương quỷ đạo thần thông liền giờ đến phiên nàng cẩn thận bên này giao thủ đem điện nhân ánh mắt hoàn toàn hấp dẫn đối bất luận cái gì thần thông sấm sét hắn đều đặc biệt cảm thấy hứng thú. Nhưng đối tiêu phàm hòa luyện thi, lại cơ hồ không hề ảnh hưởng. Hai người cứ như vậy mà đứng đối diện, gắt gao tiếp cận đối phương, ai cũng không có phân tâm đi chú ý tình hình bên kia. Trong mắt bọn hắn, chỉ có đối thủ, đây mới thực sự là chém giết gần người cao thủ, gấp chằm chằm đối phương nhất cử nhất động, tuyệt không vì ngoại giới hết thảy mà thay đổi. Tiêu phàm cổ tay khẽ đảo, kim thanh sắc phẩy rồng kiếm nổi lên, nắm trong tay dù coi như nơi đây bị thật dày mây xám nơi bao bọc, cơ hồ không có ánh nắng bắn thẳng đến xuống tới, phải dùng mũi kiếm lưỡi đao phía trên, vẫn như cũ lóng lánh làm cho người kinh hãi run sợ hàn mang. Cho dù ai gặp một lần phía dưới, đều tuyệt sẽ không hoài nghi thanh kiếm này sắc bén. Nếu như luyện thì muốn bằng vào nhục thân cường hoành, ngạnh giang vảy rồng kiếm, vậy liền sai lầm lớn, đặc biệt lớn. Mâu cùng thuẫn ở giữa đọ sức, qua nhiều năm như vậy, vĩnh viễn là mâu chiếm thượng phong, Thế gian này cho tới bây giờ đều không thiếu khuyết không gì không phá mâu, cũng rất ít có hay không kiên có thể phá thuận. Thuẫn cường đại, vĩnh viễn đều là tương đối. Vậy cái kia cỗ luyện thi, lại không nhìn đây hết thảy, cứ như vậy hướng phía Tiêu Phàm, vội sông mà tới. Bất luận kẻ nào thấy một màn này, đều sẽ trợn mắt hốc ngồm. Đây không phải nguyên anh trung kỳ giữa các tu sĩ vốn có hình thức chiến đấu. Chắc chắn không phải, chỉ có thế giới phàm tục thấp kém vô sư, mới có thể như vậy tác chiến. Nhất Định là cái gì lầm, luyện thi những nơi đi qua, đất đá bay tán loạn, cháy đen đồng hồ, ngạnh sinh sinh bị hắn mở ra một đầu thổ hoàng sắc thông đạo, đồng hồ nham thạch cứng rắn thổ đều bị nhấc lên. Tốc độ như vậy, lực lượng như vậy, lại tuyệt không phải phàm tục ở giữa vũ sư có khả năng có. Đối chiến đấu như vậy hình thức, Tiêu Phàm rất quen thuộc, không có chút nào không quen. Cổ tay rung lên, đón luyện thi liền bổ tới. Lúc này, cũng không phải đem Giang Hồ quy củ thời điểm, nhất định phải dùng tốc độ nhanh nhất giải quyết hết đối thủ. Nếu không, ai biết bọn hắn còn sẽ có bao nhiêu viện binh. Đây chính là tại thất dạ giới, răng rắc tại Tiêu Phàm huy kiếm nháy mắt, luyện thi tay khô héo cánh tay, bỗng nhiên tăng vọt, nháy mắt liền tới Tiêu Phàm trước mặt, năm ngón tay um tùm, một thanh liền tóm lấy vảy rồng kiếm. Dù là Tiêu Phàm chém giết gần người kinh nghiệm cực kỳ phong phú, đối chiêu này nhưng cũng vội vàng không kịp chuẩn bị. Hắn đã từng tại thế giới dưới mặt đất gặp phải những cái kia luyện thi, nhưng không có dạng này thủ đoạn nghịch thiên. Nếu như là song phương thúc đẩy pháp bảo đối công, xuất hiện tình hình như vậy, kia là mảy may đều không kỳ quái. Nhưng đây là chém giết gần người. Bất quá, tại thông tí quyền bên trong, cũng có cùng loại chiêu số, chỉ là tinh nhiên thông tí quyền người trong nghề, cánh tay tuyệt đối không thể có thể lập tức trở nên dài như vậy. Nhưng cái này cũng không có gì, bị bắt lại vẩy rồng kiếm cũng không quan trọng. Tiêu phàm cổ tay rung lên, liền muốn biến chiêu. Ai ngờ siêu một tiếng, còm nhong luyện thi, bỗng nhiên liền đến hắn phụ cận, vậy mà là mượn nhờ vảy rồng kiếm làm điểm tựa, nháy mắt rút ngắn khoảng cách của song phương. Đang, một tiếng bạo hưởng, tiêu phàm chưa lấy lại tinh thần, luyện thi đã trùng điệp một quyền đánh vào lồng ngực của hắn. Giống như thiên quân cự lực bỗng nhiên đập chúng trước ngực, tiêu phàm không khỏi kêu lên một tiếng đau đớn, chân đứng không vững, đằng không bay lên, hướng về sau bay ngã ra ngoài. Đừng nhìn cái này luyện thi còm nhom, lại là lực lớn vô cùng, dù coi như tiêu phàm kích phát cự linh biến thân, cũng bất quá là lực đạo như vậy lúc này, hắn vô luận như thế nào cũng không kịp thi triển long tượng nặng tay. Một màn này, dĩ vãng thường xuyên tại tiêu phàm trước mặt phát sinh, không biết có bao nhiêu địch nhân, bị hắn thiết quyền đánh bay. Ai ngờ vừa mới đạp lên thất dạ giới thổ địa, liền bị người y dạng hỏa hồ lô, chỉ bất quá lần này, bị đánh bay biến thành tiêu phàm chính mình. Luyện thi hào không dừng tay, như bóng với hình, truy sát mà lên, năm ngón tay như câu, hướng tiêu phàm cái cổ ở giữa bắt tới. Hắn sớm đã nhìn ra, Tiêu Phàm trên thân vảy rồng giáp là một kiện dị bảo, năng lực phòng ngự cực mạnh, mình mặc dù một quyền đem Tiêu Phàm đánh bay, lại không đủ để lấy tính mệnh của hắn, thậm chí ngay cả tổn thương đều không đả thương được hắn. Cái này giáp trụ, sơ hở duy nhất, ngay tại Tiêu Phàm chỗ cổ, đây là duy nhất không có bị giáp trụ hoàn toàn bao khỏa địa phương. Vì chuyển động linh xảo tính, những địa phương này luôn luôn sẽ thiết kế phải tương đối linh hoạt, lực phòng hộ cho nên yếu bớt. Ngay một khắc này, luyện thi tại Tiêu Phàm trong mắt, nhìn thấy một vòng mỉa mai ý cười. Làm sao, luyện thi trong lòng nhảy một cái. Chẳng lẽ, người này có quỷ kế gì không thành? Chỉ là, trong lúc nhất thời, luyện thi cũng nghĩ không thông, tiêu phàm có thể có gì loại quỷ kế. Sau một khắc, hắn liền nghe tới suy suy âm thanh, thân là chém giết gần người cao thủ, luyện thi rất rõ ràng, kia là binh khí vạch phá không khí thanh âm, cái này tiếng xé gió rõ ràng như thế, chỉ nói rõ một sự kiện binh khí cách hắn đã gần trong gang tắc suy một thanh kim thanh sắc phải rồng đoàn kiếm, từ trước mắt của hắn vạch một cái mà qua, trong lúc cấp thiết, luyện thi không chút do dự, đưa tay bắt tới. Hắn cái này lợi trảo, thắng qua vô số pháp bảo. Đã từng có thật nhiều về, những cái kia lấy cứng rắn chứ danh binh khí cùng pháp bảo, tại cái này lợi trảo dưới, hóa thành điểm điểm mảnh vỡ, toàn thân xương vỡ, tan thành mây khói. Kim thanh sắc quang mang lóe lên, suy một tiếng. Luyện thi chỉ cảm giác phải bàn tay của mình bỗng nhiên chợt nhẹ, hai cây thon dài đen nhánh ngón tay, lên tiếng trả lời mà rơi từ trên bàn tay của hắn rất xuống tham gia nhập kim giao vương bản mệnh vẩy rồng một lần nữa rèn luyện qua vảy rồng kiếm kỳ phong duệ trình độ vượt qua bất luận kẻ nào ngoài tưởng tượng dạng này vảy rồng kiếm mặc dù không dám nói thật không gì không phá nhưng không thể phá hủy đồ vật trong danh sách hiển nhiên cũng không bao hàm luyện thi thân thể tất cả cứng rắn cùng cường hãn đều là tương đối mà nói còn không có cùng luyện thi đối này làm ra phản ứng lại là suy một tiếng vang nhỏ vương bát đản, luyện thi hoảng sợ nhìn thấy, mình cả bàn tay, lên tiếng trả lời mà rơi. Tình hình như vậy, hắn chưa hề thấy tận mắt, từ khi đặt chân Nguyên Anh Kỳ về sau, cùng người giao thủ, hắn cỗ này cường hoành vô so nhục thân, liền xưa nay không từng bị người chặt đứt qua. Nhưng bây giờ, hết thảy đều cải biến, suy 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 vẩy rồng kiếm cắt liên miên bất tuyệt, không có cho đối thủ lưu lại mảy may giảm sóc chỗ trống. Trong chốc lát, 12 chuôi vảy rồng kiếm từ luyện thi trên thân thể cắt mà qua. Khó khăn lắm đem ánh mắt từ Âu Dương Minh Nguyệt bên kia thu hồi lại điện nhân, kinh ngạc nhìn thấy, bất quá ngắn ngủi một nháy mắt, mới vừa rồi còn nhảy nhót tưng bừng, uy phong lẫm liệt diêm nhị ca, giờ phút này đã biến thành một đống thịt nát, thất linh bát lạc tản mát đầy đất. Cứ như vậy, bị cái này hậu sinh tiểu bối chém thành mảnh vỡ. Nhưng Tiêu Phàm rất rõ ràng, có thể đem luyện thi cấp bậc tu luyện tới nguyên anh trung kỳ cảnh giới đại thành, cái này họ Diêm tu sĩ tuyệt không có dễ giết như vậy. Mặc dù tại bất ngờ không đề phòng, bị vẩy rồng kiếm chém thành mảnh vỡ, nhưng không thấy phải có thể như vậy diệt sát đi. Họ Diêm tu sĩ khẳng định còn có cái khác thủ đoạn bảo mệnh. Việc cấp bách là lập tức xuất thủ, không để hắn đem đến tiếp sau thủ đoạn bảo mệnh thi triển đi ra. Nhưng vào lúc này, kia cử hình điện nhân cũng kinh hồn sơ định, một tiếng hét lên, năm ngón tay hất lên, năm đạo thô to tia chớp màu bạc, hướng tiêu phàm tật bổ mà tới. Cùng lúc đó, bị chém thành mảnh vỡ luyện thi tàn khu trên mặt đất ngọ người cực nhanh góp đến cùng một chỗ, trong nháy mắt, vậy mà lại lần nữa góp thành một bộ hoàn chỉnh thân thể. Đầu lâu hốc mắt chỗ sâu, ngọn lửa lấp lánh, bắn ra oán độc vô so quang mang, răng cắn phải cả cạc rung động. Tiêu phàm cười lạnh một tiếng, ống tay áo lắc một cái, kim sắc lôi quang tháp bắn ra, khoảnh khắc hóa thành mấy trượng lớn nhỏ, phích lịch trận trận, lượn vòng lấy hướng năm đạo thiểm điện nghinh đón tiếp lấy. Lôi đình chí bảo, điện nhân giật nảy cả mình, gắt gao tiếp cận xoay tròn kim sắc lôi quang tháp, thần sắc trên mặt vừa khiếp sợ lại là tham lam, phảng phất không dám tin. Hắn chủ tu thần thông sấm sét, mặc dù không rõ ràng lắm lôi quang tháp lai lịch, bằng trực giác liền có thể cảm ứng được, lôi quang tháp là thế gian hiếm thấy lôi đình trí bảo. Bảo vật này cho hắn uy áp, quả thực thâm bất khả chắc. Tiêu phàm nhưng lại không đi để ý tới hắn chấn kinh, lôi quang tháp một tế ra ngoài, nhìn cũng sẽ không tiếp tục nhìn một chút, thân thể nhoáng một cái, toàn thân xương cốt lốp ba lốp bốc một trận bạo hưởng, bỗng nhiên hóa thành thân cao mười trượng cự nhân, rang rộng ra năm ngón tay, một trường oanh ra long tượng nặng tay, một cỗ thái sơn áp đỉnh lực lượng hủy diệt, ẩm vang chân áp mà hạ. Vừa mới một lần nữa liều thành hình người họ diêm tu sĩ lập tức quá sợ hãi, luyện thi nguyên bản không chút biểu tình trên mặt, đều nhanh chóng lướt qua một vòng sợ hãi đến cực điểm thần sắc, không cần suy nghĩ. Dưới thân thể ngồi sổm, hai tay giơ cao, quát lên một tiếng lớn, cạn kiệt toàn thân chi lực, cắn răng nghiến lợi nghênh kích đi lên. Oanh, hai cỗ to lớn cự lực bỗng nhiên đụng vào nhau, phốc một tiếng âm thanh ẩm ý, mới ngưng tụ thành hình luyện thi. Lại một lần nữa chia năm xẻ bảy, lần này, ngay cả giấy rụa cơ hội đều không có, trực tiếp bị oanh thành thịt nát, cốt nhục hóa thành bột mịn. Chỉ còn lại có một cái trứng gà lớn nhỏ đen nhánh ma hạch, lóng lánh hào quang màu đen, tại long tượng nặng tay uy lực dần dần tán đi nháy mắt, bỗng nhiên từ một đống thịt nát bên trong phóng lên tận trời. Ở giữa không trung lóe lên, liền muốn thuấn di mà đi. Phích lịch một tiếng, một cỗ mậu thổ thần lôi khí thức dâng lên mà ra, một con từ lôi điện tạo thành sữa bàn tay lớn màu trắng, lăng không bắt tới. Viên kia ma hạch chỉ tới kịp phát ra một tiếng tuyệt vọng thét lên. Liền bị lôi điện đại thủ một phát bắt được, lấy thế xét đánh không kịp bưng tay thu về, nháy mắt biến đến vô thanh vô tức. Điện nhân lại một lần nữa trợn mắt hốc mồm, hoàn toàn không thể tin được mình nhìn thấy hết thảy. Thậm chí bên kia tòa đang cùng Âu Dương Minh Nguyệt giao thủ đại hàn áo đen cũng sững sở ngơ ngác một chút. Cùng điện nhân đồng dạng, khắp khuôn mặt là thần sắc không thể tin họ diêm tu sĩ cứ như vậy diệt rồi, kia cường hoành đến cực điểm luyện thi chi thể, cứ như vậy bị oanh thành thịt nát, đây là ngay cả đại hàn áo đen đều khó mà làm được sự tình. Trước mắt cái này nhìn qua nhã nhận tuổi trẻ hậu sinh, thế mà sẽ làm đến. Sau đó phát sinh tình hình, nhưng lại để tiêu phàm ngây người. Tư huynh, đánh không lại, đi, cử hình điện nhân chỉ là chố mắt một lát, lập tức lấy lại tinh thần, quát to một tiếng, cũng không để ý tới đại hán áo đen là phản ứng gì, tiếng sét đánh bên trong, toàn thân hóa thành một đoàn tia chớp màu bạc, không chút do dự hướng trong sơn cốc bay trốn đi. Mắt gặp tình hình không đúng, vị này vậy mà co cẳng liền chạy, ngay cả nửa điểm do dự đều không có. Đủ thấy là cái cơ linh người, tiêu phàm dĩ vãng thật đúng là rất ít gặp qua dạng này có thể rũi có thể khuất người biết chuyện, mặt mũi tính được cái gì. Tự nhiên là tính mệnh quan trọng, chỉ bất quá, dưới mắt tiêu phàm thật đúng là không thể để cho hắn cứ như vậy chạy. Cần biết nơi này chính là thất dạ giới một khi tùy ý người này chạy mất, lập tức triệu tập đại lượng viện binh chạy đến vây công, bọn hắn liền thật tình cảnh đáng lo. Lập tức tiêu phàm ống tay áo lắc một cái, xương chim bắn ra, đảo mắt hóa thành mấy trượng lớn nhỏ, tiêu phàm dưới chân độn quang cùng một chỗ, phi thân đạp lên xương chim lưng, xương chim ngửa mặt lên trời huyết dài một tiếng, hai cánh mở ra, nhanh như điện chớp hướng na trong sơn cốc mau chóng đuổi mà đi. Cái này điện nhân lôi độn thuật xuất thần nhập hóa, cơ hồ không tại huệ thiên hào cùng hậu kỳ đại tu sĩ phía dưới, tiêu phàm liền không chút do dự tế ra xương chim. Biển kiêu, đang cùng Âu Dương Minh Nguyệt sao chiến đại hán áo đen lập tức lại sướng sở ngơ ngác một chút, càng là mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc. Biển kiêu tại thất dạ giới uy danh, hơn xa với ngân sĩ đại bằng tại toa ma giới danh khí. Có lẽ bởi vì, thất dạ giới mới là biển kiêu chân chính hang ổ. Vượt quá tiêu phàm ngoài ý liệu chính là, lôi khu cấm bay chi lực, đối biển kiêu cơ hồ hoàn toàn vô hiệu. Sương chim hai cánh vỗ, trong khoảnh khắc liền cùng phía trước đoàn kia tia chớp màu bạc rút ngắn khoảng cách. Điện nhân ngay tại cấp tốc chạy trốn, bỗng nhiên cảm nhận được sau lưng kia cỗ khí thức kinh khủng, liên tục không ngừng quay đầu về sau xem xét, lập tức dọa đến hồn phi thiên bên ngoài, cắn răng một cái, đem toàn thân pháp lực đề đến cực hạn, lập tức phong lôi chi thanh đại tác, tốc độ bay lại lại nhanh ba phân. Chỉ bất quá, hắn lôi độn thuật tuy mạnh, lại như thế nào thoát khỏi xương chim đuổi theo. Khoảng cách của song phương, từng bước một rút ngắn, tiêu phàm cổ tay khẽ đảo, Kim sắc lôi quang tháp nổi lên, nâng ở trong lòng bàn tay, thân tháp lôi lóng lánh, liền muốn tế ra. Hào tiểu tử, thật muốn đuổi tận giết tuyệt A. À. Lão phu liều mạng với ngươi, mắt thấy không chỗ có thể trốn, điện người nhất thời cũng gấp mắt, quay người cuồng hống lên tiếng. Tiêu phàm hai mắt nhắm lại, ánh mắt băng hàn, cổ tay rung lên, không chút khách khí đem lôi quang tháp tế ra ngoài. Bảo tháp tại không trung xoay tròn cấp tốc, trong khoảnh khắc hóa thành mấy trượng lớn nhỏ cự tháp, đáy tháp lôi lóng lánh một cái cự đại lôi cầu ngay tại hội tụ thành hình. cái này điện nhân mặc dù tu luyện chính là cực kỳ cao minh thần thông sấm sét, lôi quang tháp lại là lôi đỉnh trí bảo. mặc dù không thể nói chính dễ dàng khắc chế hắn thần thông sấm sét, ít nhất cũng có thể trừ khử hắn lôi điện công kích ở vô hình. trước đó, lôi quang tháp vì có công năng như vậy, công hiệu không hiện. tiêu phàm hấp thu đại lượng thiên lôi, lại đem mẫu thổ thần lôi luyện hóa một thể về sau, lôi quang tháp huy năng đi theo phóng đại, thần thông xa không phải lúc trước có thể so sánh hoặc là từ trên ý nghĩa nghiêm ngặt đến nói là tiêu phàm tiến một bước kích phát lôi quang tháp tiềm năng tại thủy tổ tàng bảo các hỗn độn đồ bên trong tì sa môn thiên vương biểu thị như ý bảo tháp các loại uy năng nhưng so dưới mắt lôi quang tháp mạnh quá nhiều trước mắt lôi quang tháp nhiều nhất phát huy không đến nửa thành chân chính uy năng theo tiêu phàm bản thân tu vi không ngừng tinh tiến vào lôi quang tháp uy năng cũng biết một chút xíu bị khai quật ra đừng khinh người quá đáng điện nhân gầm lên giận dữ lăn khỏi chỗ hóa thành một đoàn ngân sắc lôi điện hướng tiêu phàm tật nhào mà tới oanh cơ hồ là cùng một thời gian lôi quang tháp dưới đáy thô to lôi trụ đánh mạnh mà hạ nhưng mà như vậy nhỏ xíu khác biệt làm cho lôi trụ từ ngân sắc lôi điện một bên sượt qua người điện nhân hiểm mà lại hiểm tránh đi lôi quang tháp mãnh kích bỗng nhiên liền đến tiêu phàm trước người tiểu bối người có lôi đình trí bảo thì sao hiện tại nhìn ngươi như thế nào ngăn cản lão phu thần thông sấm xét tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc tránh thoát lôi quang tháp oanh kích, điện nhân không khỏi vui mừng quá đỗi. Lôi điện đoàn bên trong hiện ra một chương mơ hồ không rõ mặt người, giữ tợn vừa cười vừa nói. Thất dạ giới tu luyện công pháp, quả nhiên cùng toa ma giới có khác nhau rất lớn. Người này bất quá chỉ là nguyên anh trung kỳ cảnh giới, vậy mà liền có thể tại lôi điện cùng thực thể ở giữa tùy ý chuyển đổi hình thể, cùng đại hàn áo đen đồng dạng có được loại này tại toa ma giới cực kỳ hiếm thấy thần thông. Tại toa ma giới thời điểm, tiêu phàm vẻn vẹn chỉ ở hắc uyên đụng phải quỷ ảnh tử có cùng loại bản sự nhưng quỷ ảnh tử chính là thành danh nhiều năm hậu kỳ đại tu sĩ tu vi cực cao sâu xa không phải trước mắt cái này điện nhân có thể so sánh điện nhân đối với mình cái này hư hóa thân thể thần thông tựa hồ cũng mười điểm tự tin ngân sắc lôi điện một quyển liền muốn đem tiêu phàm bao khỏa trong đó mặc kệ tiểu bối này lớn bao nhiêu năng lực một khi bị mình thần thông sấm xét bao trùm một thời ba khắc liền muốn lôi phải hắn kinh ngạc đúng lúc này tiếng sét đánh lên, điện quang lóa mắt lóa mắt. Hai đầu lôi điện biến thành mãnh thú, từ tiêu phàm thể nội lao nhanh mà ra, dương nanh múa vuốt, hướng ngân sắc lôi điện đoàn nhào tới. Lôi thú, cái này sao có thể? Trong chốc lát, điện nhân cả kinh trợn mắt hốc mồm, hoàn toàn không dám tin. Bọn hắn lần này xâm nhập vòng cấm, liền là muốn bắt được cái này hai đầu thiên địa dị thú, ai ngờ lại từ tiêu phàm thể nội chui ra. Chẳng phải là nói, cái này hai đầu lôi thú đã bị tiêu phàm luyện hóa rồi đem thần thông sấm xét tu luyện tới như vậy cảnh giới, điện nhân đương nhiên biết lôi thú lợi hại. Mắt thấy hai đầu lôi thú tật nhào mà đến, điện nhân không kịp ngẫm nghĩ nữa, hét lớn một tiếng, vô số lôi điện bắn ra, đến cái đánh đòn phủ đầu. Hai đầu lôi thú đối với mấy cái này lôi điện nhìn cũng không nhìn một chút, trực tiếp vào tới, mở ra miệng rộng, một trái một phải, hung hăng cắn điện nhân biến thành đoàn kia lôi điện, từng ngụm từng ngụm cắn nuốt. Xúc sinh, điện nhân vừa sợ vừa giận, ngân sắc lôi điện không ngừng loạn chiến, hiển nhiên lôi thú miệng lớn thôn phệ cho hắn tạo thành tổn hại cực lớn. Lập tức không lo được khác, một cỗ hủy diệt lực lượng bỗng nhiên bộc phát ra. Trong lúc nguy cấp, vậy mà liều lĩnh kích phát bản mệnh chân nguyên, dự định liều mạng một lần. Tiêu Phàm cười lạnh một tiếng, tay trái bấm quyết, miệng lẩm bẩm, tay phải năm ngón tay luân chuyển, từng đạo ngân sắc hồ quang điện, hướng không trung xoay tròn lôi quang tháp kích bắn đi, lôi quang tháp toàn thân quang mang lấp lánh, tiếng sét đánh bên trong, lại là một đạo thô to đến cực điểm lôi điện ầm vang mà xuống, thoáng qua hóa thành một chương to lớn lôi võng, đem điện nhân cùng hai đầu lôi thú đều bao phủ nó hạ. Điện nhân kích phát bản mệnh chân nguyên bộc phát ra kia cỗ khí tức khủng bố, trong chớp nhoáng biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, hoàn toàn bị lôi quang tháp chân áp xuống dưới. Đối mặt dạng này lôi đình trí bảo, mạnh hơn thần thông sấm sét cũng lớn thụ khắc chế. Lôi trong lưới, truyền đến điện nhân kinh thiên động địa cuồng hống thanh âm, mặc cho hắn biến thành lôi điện đám mây tại lưới điện bên trong mạnh mẽ đâm tới, lại bị điện giật lưới một mực giam cầm, chính là xông ra không được. Chỉ có thể mắt thấy mình lôi điện hóa thân bị hai đầu lôi thú một chút xíu thôn phệ. Trong lúc nhất thời, lôi quang lóa mắt, phích lịch của minh. trọn vẹn 30 phút sau quá khứ, trong sơn cốc mới khôi phục yên tĩnh. Tiêu phàm nâng tay khẽ vẫy, lôi quang tháp thu hồi lại, hai đầu lôi thú toàn thân hồ quang điện lập lè, khí tức lại cường đại hơn nữa mấy phân, điện nhân lại cứ thế biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, chỉ có một viên hồ quang điện lượn lờ trứng gà đại ma hạch cùng một cái màu đen chữ vật vòng tay còn sót lại. Tiêu phàm tự nhiên không chút khách khí, nhấc tay đem ma hạch cùng chữ vật vòng tay vừa thu lại, hướng về lai lịch kích xạ mà quay về. Xa xa, tiêu phàm liền nhìn thấy điện tránh lôi minh, hắc vụ cuồn cuộn, dù coi như cách đến rất xa, cũng có thể cảm nhận được bên kia hai cỗ lực lượng kinh khủng giao chiến, ra sao chờ kịch liệt. Tiêu phàm mình, đã trước sau cùng mấy tên hậu kỳ đại tu sĩ giao thủ qua, có thắng có thua. Nhưng lớn giữa các tu sĩ đọ sức, lại còn rất ít trực diện qua. Bất quá Tiêu Phàm cũng không phải rất lo lắng, đại hàn áo đen cố nhiên tu vi tinh thâm, công lực hùng hậu, Âu Dương Minh Nguyệt lại danh xưng đại tu sĩ thứ nhất, cứ việc có thương tích trong người, coi như không thể thủ thắng, tự vệ khi không ngại. Mình cái này liền chạy tới, lấy hai thứ nhất, phần thắng đem tại tám thành trở lên. Còn không có cùng Tiêu Phàm đuổi tới liền chỉ nghe một tiếng kinh thiên động biệt tiếng vang, một đoàn chói mắt kim quang, phóng lên tận trời, tựa như nổ tung một đóa kim sắc lôi điện sen lẫn mà thành mây hình nấm, lập tức cuồng phong gào thét, kim quang trướng mắt. Tiêu phàm không khỏi hãi nhiên biến sắc, không hề nghi ngờ, đây là Âu Dương Minh Nguyệt sử xuất áp đáy hòm tuyệt kỹ. Mặc dù đại hàn áo đen tự xưng không sợ thần thông sấm xét, nhưng cũng có cái cực hạn. Quỷ đạo công pháp, trời sinh liền bị thần thông sấm xét khắc chế. Kim sắc mây hình nấm bên trong, truyền đến đại hàn áo đen gầm thét thanh âm. Lập tức, liền chỉ thấy một đoàn mây đen liền hướng bên này kích xạ mà tới. Tiêu Phàm cường đại thần niệm chi lực nhô ra, lập tức liền cảm ứng được bị hắc vụ bao vây lấy đại hàn áo đen, khí tức trở nên cực không ổn định, tựa hồ thụ thương rất nặng. Bị Âu Dương Minh Nguyệt ra sức một kích, người này nếu là còn có thể bình yên vô sự, đó mới là thật quái sự. Bất quá kỳ quái là, Âu Dương Minh Nguyệt cũng không có sau đó đuổi theo. Đại hàn áo đen thế tới cực nhanh, Tiêu phàm ống tay áo lắc một cái, bảy tám cái phù lục bắn ra, chui vào phụ cận hư không không gặp tung tích, đồng thời cổ tay khẽ đảo, viêm linh chi nhận đã nắm trong tay. Âu Dương Minh Nguyệt có thể lấy thần thông sấm xét làm bị thương người này, cũng không đại biểu tiêu phàm cũng có thể y dạng họa hồ lô. Riêng lấy thần thông sấm xét mà nói, dù coi như công lực của hắn lớn tiến vào, như trước vẫn là không cách nào cùng Âu Dương Minh Nguyệt đánh đồng. Người này không sợ lôi điện chi lực, không ngại lấy tinh viêm chi lực đối phó. Tiêu Phàm hai tay cầm đao, đem Viêm Linh Chi nhận dơ lên đỉnh đầu, trong khoảnh khắc, Viêm Linh Chi nhận màu đỏ sậm mũi nhọn liền biến thành màu lam nhạt. Trung quanh nhiệt độ bỗng nhiên lên cao, ngay cả không khí đều bởi vì nhiệt độ quá cao mà bắt đầu vặn vẹo, phát ra suy suy thanh âm. Viêm Linh chạm trong nháy mắt, đại hàn áo đen liền đến phụ cận, Tiêu Phàm hét lớn một tiếng, hỏa diễm đao hướng về phía trước bổ ra, một đạo dài đến mấy trượng màu lam nhạt đao mang. Phá toái hư không, hướng na đoàn hắc vụ tật chạm mà đi tinh viêm chi lực đại hàn áo đen hô nhỏ một tiếng bấm tay gảy nhẹ một viên lớn bằng ngón cái màu đen viên châu đón màu lam nhạt đao mang bắn ra tại cùng đao mang lẫn tiếp xúc nháy mắt màu đen viên châu bỗng nhiên vỡ ra một cỗ khí thức cực độ băng hàn càn quét mà ra ngay cả viêm linh trảm như thế nhiệt độ nóng bỏng đều tại trong khoảnh khắc liền bị cái này khí thức băng hàn nuốt hết cao vài trượng màu lam nhạt đao mang biến mất không còn một mảnh không gì không phá viêm linh trảm cứ như vậy bị phá mất đại hàn áo đen thủ thương mang theo, mặc dù tùy tiện phá mất viêm linh chảm, cũng không dám ham chiến. Hắc phụ một quyền, liền muốn từ tiêu phàm bên người kích xạ mà đi. Một khi bị Âu Dương Minh Nguyệt đuổi theo, tiền hậu giáp kích, mình liền thật sự có đại phiền toái. Đúng lúc này, trong hư không hồng quang chấp loạn, bảy tám cái phù lục nổi lên, gần như đồng thời bị kích phát, số cố quỷ dị đại lực, mãnh liệt mà tới. Đại hàn áo đen chỉ cảm thấy xung quanh không khí bỗng nhiên siết chặt, nháy mắt trở nên cứng như kim thiết, đem thân thể của hắn giam cầm trong đó, nửa phân cũng không thể động đậy. Ngũ hành cấm chế chi lực, đại hàn áo đen có chút khó có thể tin kêu lên. Thân là nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ, hắn đối ngũ hành cấm chế chi lực có thể nói quen thuộc vô so, còn tại kim đan kỳ thậm chí trúc cơ kỳ thời điểm. Đối loại này ngũ hành cấm chế chi lực dùng đến thuận buồm xuôi gió, còn lấy chi đánh bại không ít địch nhân. Nhưng từ khi đặt chân Nguyên Anh Kỳ về sau, loại này đê dai cấm chế thủ đoạn, liền dần dần không tái sử dụng. Coi như muốn sử dụng, cũng là dùng để cấm chế những cái kia đệ tử cấp thấp rất ít tại đồng bậc giữa các tu sĩ sử dụng loại này thấp cùng pháp thuật mà bây giờ tiêu phàm lại đối với hắn tên này đường đường nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ dùng ra đồng thời ngũ hành này cấm chế chi lực so hắn tiếp xúc qua bất kỳ lần nào ngũ hành cấm chế chi lực đều cường đại hơn nhiều dù coi như là hắn dạng này đại tu sĩ vội vàng ở giữa cũng khó có thể lập tức liền tránh thoát tiêu phàm hào không tiếc rẻ một hơi sử dụng bảy tám tấm định thân phù đây không phải trước kia định thân phù mà là dựa theo thiên diệu thần phù ghi chép lấy ngàn linh huyết luyện chế lại một lần qua định thân phù uy lực mạnh xa không phải lúc trước kia thấp chờ định thân phù có thể so sánh liền xem như đại hàn áo đen dạng này nguyên anh hậu kỳ quỷ tu bất ngờ không đề phòng cũng có thể giam cầm trong chốc lát cao thủ giao chiến này nháy mắt giam cầm là đủ cải biến kết cục tiểu bối thật to gan đại hàn áo đen vừa tức vừa gấp gầm thét lên tiếng đồng thời gấp vận chân nguyên nội lực xung kích ra ngoài. Đối phó loại này thuần túy ngũ hành cấm chế chi lực, tốt nhất cũng là mau lẹ nhất biện pháp chính là dùng man lực xông phá rào. Tiêu phạm ống tay áo lắp một cái, một đoàn cho vân phi bắn mà ra, đảo mắt hóa vì một cái cao bốn thước tiểu niếp, tựa hồ có bốn năm tuổi bộ dáng, miệng mũi so sánh với lúc trước, muốn rõ ràng mấy phân, trắng trắng mập mập, cực kỳ đáng yêu. Vừa vừa từ linh thú điểm bên trong bay ra, liền hưng phấn đến be be gọi bậy, nhìn qua đại hán áo đen, trên mặt tròn lộ ra nhân cách hóa thèm nhỏ dãi chi ý, tựa hồ nhìn thấy một loại nào đó thập vàn đại bổ mỹ thực. Từ khi tại Hắc Huyên chi địa thôn về quỷ ảnh tử sông thành quỷ thân nguyên anh về sau, oán linh một mực tại linh thú điểm bên trong ngủ say, thẳng đến trước đó không lâu mới hồi tỉnh lại, ngoại hình bên trên phát sinh biến hóa rõ ràng, khí tức so sánh với lúc trước cường thịnh rất nhiều. Dù sao một cái nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ quỷ thân cùng nguyên anh, tuyệt không tầm thường quỷ vật có thể so. Quỷ linh, ngay tại vận công cưỡng ép xung kích ngũ hành cấm chế chi lực đại hàn áo đen, lập tức liền cảm ứng được cỗ này đối với hắn mà nói khí thức cực kỳ nguy hiểm, gấp bận bịu ngẩng đầu nhìn lại, không khỏi quá sợ hãi, sắc mặt đột biến, bật thốt lên lên tiếng kinh hô. Loại này trời sinh quỷ linh, trên bản chất cùng trời sinh thánh linh là ngang hàng thiên địa linh vật, đối hết thảy quỷ vật đều có trời sinh khắc chế chi lực, là tất cả quỷ đạo ác mộng của tu sĩ. Đương nhiên, cũng là bất kỳ một cái nào quỷ đạo tu sĩ đều tha thiết ước mơ đại bổ linh dược, một khi đem quỷ linh cùng mình luyện hóa thành làm một thể mình lập tức liền sẽ trở thành quỷ linh thân thể đang không ngừng thôn phệ bên trong lớn mạnh chính mình mà lại trời sinh quỷ linh là không có thăng cấp bình cảnh cùng trời sinh thánh linh đồng dạng chỉ có trưởng thành hay không chỉ cần có thể thuận lợi sống đến trưởng thành lập tức liền sẽ trở thành khinh thường một giới chúa tể chỉ bất quá lúc này đại hàn áo đen là không dám làm đại bổ linh dược mộng đẹp hắn hiện tại muốn làm là như thế nào mau chóng tránh thoát ngũ hành chi lực giam cầm lập tức thoát thân nếu không, một khi bị oán linh cuốn lấy, lại nghĩ thoát thân liền khó như lên trời. Về phần cái này ra vẻ đạo mạo chính đạo tiểu bối, lại ám dấu giếm trời sinh quỷ linh loại này nghịch thiên chi vật, giờ phút này lại nơi nào có thời gian đến chửi ầm lên Tiêu Phàm. Be be, oán linh vừa thấy được bị ngũ hành chi lực vây khốn đại hàn áo đen, lập tức hưng phấn kêu to không thôi, cũng không đi cùng Tiêu Phàm thân mật, lăng không nhất chuyển, liền biến thành một đoàn mây xám, hướng đại hàn áo đen càn quét mà đi. Phá dưới tình thế cấp bách đại hàn áo đen một tiếng quát lớn một cỗ lực lượng cực kỳ cường đại bỗng nhiên bộc phát ra nhìn như không thể phá vỡ ngũ hành cấm chế chi lực lập tức bị xông đến thất linh bát lạc đại hàn áo đen không chút do dự ở trên mặt đất hóa thành một cỗ hắc phong phía bên phải bên cạnh sông tới cùng lúc đó hắc phong bên trong lại bay ra một viên màu đen viên châu hướng oán linh biến thành mây xám kích bắn đi phanh màu đen viên châu bạo liệt cái kia có thể đông kết hết thảy thấu xương kỳ hàn nháy mắt tràn ngập Be be, oán linh lại hưng phấn kêu to một tiếng, mây xám đảo mắt hóa thành trắng trắng mập mập tiểu niếp, miệng hơi mở, đem kia cỗ thấu xương kỳ hàn không khách khí chút nào nuốt vào bụng đi, kỳ hàn chi ý, cứ thế biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Phàm là lấy quỷ đạo chi pháp luyện chế mà thành đồ vật, oán linh đều dùng đồng dạng biện pháp tới đối phó ăn một miếng rơi, hào nghiêm túc. Nhưng mà đại hàn áo đen muốn tranh chính là này nháy mắt chậm chạp, chỉ cần có thể ngăn lại oán linh một chút, hắn liền có đầy đủ thời gian thoát thân mà đi. Oán Linh mặc dù đáng sợ, nhưng ở tốc độ bay bên trên, liệu Tất Việt không thể cùng đường đường nguyên anh hậu kỳ quỷ tu đánh đồng? Trên thực tế, phán đoán của hắn hoàn toàn chuẩn xác. Hắn không ham chiến, tập trung tinh thần chỉ muốn đi, Oán Linh vô luận như thế nào đều là đuổi không kịp hắn. Chỉ bất quá, hắn không nên quên một người, hắn không nên quên tiêu phàm. Vừa mới chỉ trệ Oán Linh hành động, đại hàn áo đen tốc độ bay chưa triển khai, liền chỉ cảm thấy một cỗ to lớn cự lực vào đầu chân áp mà hạ hắn là quỷ đạo tông sư, sớm đã tu luyện tới đem thân thể cùng quỷ thân tùy ý trao đổi, cái này chính đạo tiểu bối hoành luyện công phu mạnh hơn, đối một đoàn hắc phong cũng là không hề có tác dụng. Lúc đầu xác thực phải như vậy, nhưng mà, tiêu phàm một trường này, lại không phải hoành luyện công phu, mà là đường đường chính chính hạo nhiên chính khí. Chuyên khắc thiên hạ nhất cắt yêu tà quỷ quái chi thuộc. Lấy tiêu phàm tu vi, muốn chính diện ngạnh giang một tên hậu kỳ đại tu sĩ, tự nhiên còn lực có chưa đến, nhưng chỉ cần ngăn lại hắn nhất thời bán hội, cũng vô vấn đề. Đại hàn áo đen chỉ cảm thấy bốn phía đều tràn ngập đường hoàng chính đại hạo nhiên chi khí, trong chấp nhoáng này, hắn thậm chí cảm thấy chân nguyên pháp lực đều điều động mất linh, trở nên 10 điểm ứ động. Lúc này thật sự là tình thế cấp bách liều mạng, hắc phong một quyền, một lần nữa hóa thành thân cao hơn một trượng áo đen trắng hán, gầm lên giận dữ, song trưởng hướng lên mãnh kích mà ra, trong lúc nhất thời thiên địa biến sắc, đất sung núi chuyển. Tiêu phàm rốt cục kiến thức đến, một tên nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ toàn lực xuất khích là kinh khủng cỡ nào lập tức không cùng hắn liều mạng thân thể nhoáng một cái cấp tốc hướng một bên tránh đi không khỏi làm gì cùng cao mình nhất giai đại tu sĩ đi cứng đối cứng một kích ép ra tiêu phàm đại hán áo đen hừ lạnh một tiếng dưới chân độn quang cùng một chỗ liền muốn phá vây mà đi lại không chút nào phát giác một cái trắng bệch xương điểm đã vô thanh vô tức bay đến đỉnh đầu của hắn xoay tròn cấp tốc qua trong dây lát hóa thành lớn gần trượng nhỏ Đón đại hàn áo đen xông lên tình thế, vào đầu phủ xuống, bộ vừa vặn, lập tức nắm chặt. Đây là cái gì? Đại hàn áo đen kinh hãi kêu lên, còn không chờ hắn hiểu rõ đến cùng là chuyện gì xảy ra, một đoàn mây xám đã khí thế hung hăng bao phủ xuống. Ngay sau đó, kinh thiên động địa tiếng giống giận dữ liền vang vọng Vân Tiêu. Audio điện tử võ tấn bền. Âu Dương Minh Nguyệt ngồi xếp bằng, đỉnh đầu bạch khí mờ mịt, vận công lại nhưng đã đến cực kỳ quan trọng trước mắt tiêu phàm lẳng lặng đứng ở bên cạnh không rên một tiếng nếu như hắn muốn ám toán âu dương minh nguyệt dưới mắt kỳ thật đã là cơ hội tốt nhất bằng hắn viễn siêu cùng giai tu sĩ cường đại thần thức âu dương minh nguyệt đến cùng là thật thân chịu trọng thương nhu cầu cấp bách luyện hóa dược lực bảo vệ trong kinh mạch phủ còn là cố ý làm bộ tiêu phàm hoàn toàn có thể phân biệt ra được một hơi thôn vệ hai đầu lôi thú cùng điện nhân hắn bây giờ thực lực đại trướng tăng thêm lôi quang tháp đối thần thông sấm xét khắc chế công hiệu hiện tại đối âu dương minh nguyệt xuất thủ chỉ ít có tám thành trở lên nắm chắc, trọng thương nàng. Có lẽ liền có thể một lần vất vả suốt đời nhàn nhã giải quyết hết cái này đại họa trong đầu. Bất quá tiêu phàm lại không có chút nào muốn tính toán ra tay, chỉ là an tĩnh ở một bên vì Âu Dương Minh Nguyệt hộ pháp. Nơi này vẫn như cũ là lôi khu, đất chết, thiên địa linh khí cực kỳ mỏng manh, Âu Dương Minh Nguyệt là bất đắc dĩ mới ở đây luyện hóa linh dược, bất quá sau một lát, liền toàn thân mồ hôi rơi như mưa, đỉnh đầu bạch khí tụ thành một đoàn, thật lâu không tiêu tan, Tiêu phàm sau nghi có chút nhíu lên, bỗng nhiên cong ngón búng ra, một đạo nhu hòa hạo nhiên chính khí, hướng Âu Dương Minh Nguyệt cao ngất giữa hai ngọn núi huyệt thiên trung, kích bắn đi. Xuy một tiếng, Âu Dương Minh Nguyệt hung y khẽ đung đưa một chút, hạo nhiên chính khí liền không trở ngại chút nào xuất vào trong cơ thể của nàng. Đối tiêu phàm, nàng vậy mà hào không để phòng, tiêu phàm dưới chân khẽ động, bắt đầu vòng quanh Âu Dương Minh Nguyệt xoay quanh tử, năm ngón tay luân chuyển, từng đạo thuần hậu thuần chính hạo nhiên chính khí, liên tục không ngừng từ Âu Dương Minh Nguyệt các nơi yếu huyệt trực tiếp tiến vào trong cơ thể nàng, tại nàng thụ thương kinh lạc bên trong nhanh chóng du tẩu. Bất quá sau một lát, Âu Dương Minh Nguyệt đỉnh đầu bạch khí liền dần dần tán đi, mồ hôi chán, cũng lặng lẽ ẩn liếm không gặp, tái nhợt gương mặt xinh đẹp bên trên. Dần dần hiện ra hai mảnh diễm lệ đỏ hồng, tiêu phàm lúc này mới dừng bước, xoay người đi, nhẹ nhàng thở dốc một hơi. Vừa rồi một vòng này chế huyệt, nhìn như nhẹ nhóm, kỳ thực hao phí hắn không ít bản mệnh chân nguyên, đối Âu Dương Minh Nguyệt dạng này một cùng một đại tu sĩ mà nói, phổ thông chân nguyên pháp lực. Cơ bản không có tác dụng gì, tiêu phàm cùng nàng ở giữa cảnh giới cách biệt quá xa, chỉ có khu động hạo nhiên chính khí bản mệnh chân nguyên mới có thể giúp đến nàng. Nếu không, chỉ là uổng phí công phu thôi, Âu Dương Minh Nguyệt chậm rãi đứng dậy, nhàn nhạt nhìn chăm chú lên hắn. Tiêu phàm liền là nói, nơi này là thất dạ giới bèo tấm biển một nửa đảo, gọi lôi linh đảo. Chúng ta bây giờ vị trí nơi này, gọi lôi linh cốc là bèo tấm biển cấm địa toàn bộ lôi linh đảo là bèo tấm biển lôi điện chi lực hội tụ chỗ âu dương minh nguyệt nghe được rất chân thành những tin tức này tự nhiên là tiêu phàm từ bị diệt sát ba tên lôi linh đảo tu sĩ trong biển thần thức được đến tên kia họ diêm luyện thi ma hải cùng nguyên anh dưới mắt còn giam cầm tại tiêu phàm tụ hồn bát bên trong tiêu phàm căn bản không cần vận dụng siêu hồn thủ đoạn oán linh ở trước mặt hắn vừa ló đầu họ diêm tu sĩ nguyên thần lập tức liền trở nên vô tương xứng hợp tiêu phàm muốn biết cái gì, hắn liền nói cái gì. Tuyệt không có nửa phân giấu giếm, thất dạ giới địa hình, cùng toa ma giới có chỗ khác biệt. Tiêu phàm bọn hắn vị trí Nam Châu Đại Lục, ở giữa là một mảng lớn lục địa, tứ phía toàn biển, mặt phía bắc là Bắc Minh biển cả, phía nam là Nam Dương biển cả. Phía tây là Tây Mạc biển cả, phía đông thì là Thất Long biển. Mà toa ma giới một mảnh khác Đại Lục huyết linh Đại Lục, thì tại Tây Mạc biển cả một bên khác, cùng Nam Châu Đại Lục cách không biết bao nhiêu ngàn tỷ bên trong xa. Từ khi ngàn năm trước kết nối hai nơi đại lục không gian thông đạo cùng siêu cấp truyền tống trận triệt để sụp đổ về sau, giữa hai bên liền cắt cắt đứt liên lạc, lẫn nhau lại vô vãng lai. Dựa vào phi hành thuật bay qua Tây Mạc Biển Cả, kia là người si nói mộng. Rộng lớn vô ngần Tây Mạc Biển Cả chỗ sâu, không biết có bao nhiêu nguy hiểm ẩn núp. Dù coi như là ngộ linh kỳ lão tổ, cũng chưa từng có người làm qua điên cuồng như vậy nếm thử. Mà thất dạ giới thì là hòn đảo đông đảo, vô biên vô hạn biển cả, đem từng khối đại lục chia cắt ra đến, đại lục cùng đại lục ở giữa, cũng chỉ có thể dựa vào siêu cấp truyền tống trận bù đắp nhau. Chẳng qua nếu như tại hai phiến trong đại lục cách Hải Dương không phải quá minh mông, đường xá không phải quá xa xôi, vẫn là có thể phi độn quá khứ. Thất dạ giới trên lục địa đại năng tu sĩ, cùng trong Hải Dương cao giai động vật biển vương giả, lẫn nhau đạt thành hiệp nghị, cho phép các tu sĩ bay qua những này eo biển, động vật biển vương giả ước hẹn buộc bộ hạ, không hướng phi vượt biển hạp các tu sĩ xuất thủ, đồng dạng, tu sĩ cũng không thể tại eo biển bên trong săn bắt động vật biển. Nhiều năm trước tới nay, cái hiệp nghị này coi như hữu hiệu. Nhưng cũng chỉ giới hạn ở vì số không nhiều mấy cái eo biển, đa số trên biển, hay là nguy hiểm trùng điệp. Bèo tấm biển chính là thất dạ giới đông bộ một chỗ biển cả, lôi linh đảo thì ở vào bèo tấm biển biên dưới chỗ, so góc vắng vẻ. Vì vậy, tại toàn bộ lôi linh đảo bên trên, tu sĩ cấp cao cũng không nhiều. Lần này bị tiêu phạm Âu Dương Minh Nguyệt diệt sát ba người, đã là phương viên số trong vòng vạn dặm mạnh nhất ba tên cao thủ trong đó họ tư đại hàn áo đen càng là lôi minh thành thành chủ ở đây xưng tôn xưng tổ mấy trăm năm ai ngờ lại đụng đầu vào tiêu phàm cùng âu dương minh nguyệt hai cái này đại sát tinh trong tay không hiểu thấu mất mạng lôi minh thành là ma thành trong thành tu sĩ lấy ma tu cùng quỷ tu chiếm đa số tiêu phàm đơn giản giới thiệu một chút lôi minh thành tình huống kỳ thật đâu chỉ là lôi minh thành toàn bộ thất dạ giới đều là ma tu cùng quỷ tu chiếm cứ thượng phong tu sĩ chính đạo thế lực tương đối yếu tiểu. Nhưng chính vì vậy, thất giả giới tu sĩ chính đạo tương đối đoàn kết, tương hỗ chi viện, nhiều năm qua, cũng là có thể cùng ma tu cùng quỷ tu nhóm duy trì cái bình an vô sự cục diện. Bất quá tại giao diện đại chiến bên trong, mặc kệ là ma đạo quỷ đạo hay là tu sĩ chính đạo, lại là nhất trí đối ngoại. Đối thất giả giới đến nói, toàn bộ toa ma giới, đều là địch nhân. Điểm này đã không thể nghi ngờ hỏi, nói như vậy, còn muốn dịch dung giả dạng một lần rồi. Âu Dương Minh Nguyệt đen nhánh liễu diệp lông mày có chút dương lên, tựa hồ có mấy phân không tình nguyện. Cùng tiêu phàm đơn độc cùng một chỗ thời điểm, Âu Dương Minh Nguyệt biểu lộ muốn phong phú rất nhiều, không giống tại trước mặt mọi người, vĩnh viễn là như vậy vân đạm phong khinh, cao cao tại thượng. Nhưng Âu Dương Minh Nguyệt hay là rất không nguyện ý dịch dung giả dạng. Cái này không chỉ là ngạo khí cùng vấn đề mặt mũi, bất kỳ cái gì một nữ nhân, nếu như đẹp đến Âu Dương Minh Nguyệt trình độ như vậy, cũng giống vậy không nguyện ý trang điểm giả dạng vô luận dịch dung thành bộ dáng gì, đều vĩnh kém xa nàng diện mạo như trước như vậy diễm lệ vô song. Đối đây, tiêu phàm ngược lại là có phần có thể hiểu được. Thiên diệu tiên tử vì hắn dịch dung giả dạng thời điểm, thậm chí cũng chỉ cải biến khí tức của hắn, nhưng lại chưa cải biến hắn dung nhan. Lòng thích cái đẹp, mọi người đều có, chỉ sợ chỉ có thể dạng này tiêu phàm cười cười, nói. Lý giải sắp xếp giải, hiện thực về hiện thực, Âu Dương Minh Nguyệt vừa rồi chỉ là luyện hóa liệu thương đan thuốc dược lực, muốn trị tốt thương thế của nàng, hoàn toàn không phải đơn giản như vậy. Cái này lôi minh thành nếu là phụ cận duy nhất thành lớn, bọn hắn nhất định phải ở trong thành dừng lại một đoạn thời gian, trừ cho Âu Dương Minh Nguyệt chữa thương, còn muốn siêu tập cần thiết tư liệu, tỉ như địa đồ loại hình. Mặt khác còn muốn rời khỏi cái này đất chết, mới có thể cảm ứng được cái khác tám người ấn ký. Dưới mắt đã không chỉ là tầm bảo vấn đề, trở về toa ma giới vấn đề, càng thêm quan trọng. Tại cái này dị giới tha hương, không ôm thành đoàn, lúc nào cũng có thể ngoài ý muốn nổi lên. Âu Dương Minh Nguyệt không tiếp tục lên tiếng. Sau một lát, hai người một lần nữa lên đường, lại đã hoàn toàn biến thành có ngoài hai người. Tiêu phàm sắc mặt tái nhợt, tuổi chừng 40, dưới hàm không cần, thân bên trên tán phát lấy nguyên anh sơ kỳ ma tu nhàn nhạt uy áp. Hắn hay là sử dụng tam thủ ma lang ma hạch, tăng thêm thiên huyến diện cùng thiên diệu cung bí thuật, dù coi như là nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ, tại không có tu luyện đặc thù công pháp dưới tình hình, cũng tùy tiện không có thể nhìn thấu hắn giả dạng. Âu Dương Minh Nguyệt cũng giả dạng thành một tên dung mạo bên trong chờ bình thường ma đạo nữ tu, cùng Tiêu Phàm đồng dạng, cũng đem tu vi áp chế đến nguyên anh sơ kỳ cảnh giới, dùng lại là tại chân trời thời điểm, bị bọn hắn liên thủ một kích diệt sát tên kia nguyên anh hậu kỳ đại ma tôn ma hạch. Hai tên nguyên anh hậu kỳ đại ma tôn ma hạch, đủ để che giấu trên người bọn họ chính đạo công pháp khí thức. Cần gấp nhất chính là, Lôi Minh Thành duy nhất một tên hậu kỳ tu sĩ, đã chết tại Tiêu Phàm trong tay, chỉ ít dưới mắt, bọn hắn tiến về Lôi Minh Thành ngược lại là không cần lo lắng sẽ đụng phải có thể xem thấu bọn hắn thuật dịch dung ma nhân lôi linh đảo mặc dù chỉ là bèo tấm biển chỗ hẻo lánh một nửa đảo diện tích nhưng cũng không tiểu trọn vẹn hai ngày sau tiêu phàm cùng âu dương minh nguyệt mới xuất hiện tại lôi minh thành hai ngày này ở giữa tiêu phàm cùng âu dương minh nguyệt lại để ý tới đến thất dạ giới cùng toa ma giới các loại khác biệt bầu trời là vĩnh viễn màu xám không nhìn thấy ánh nắng không biết vẻn vẹn lôi linh đảo như thế hay là toàn bộ thất dạ giới đều là cảnh tượng như vậy Lôi Minh Thành cũng không lớn, thậm chí còn không bằng Kim Châu Thành quy mô. Ô tường thành đen kịt cao cao đứng vững, đầy trời u u ám ám mây xám, liền phảng phất trực tiếp đặt ở trên đầu thành, khiến người gặp một lần phía dưới, liền là tâm tình phiền muộn vô so. Khó trách thất dạ giới lấy ma đạo quỷ tu chiếm đa số. Nhìn xa xa đen nhánh âm trầm lôi minh thành, nhìn xem đám mây kia không ngừng thoáng hiện phích lịch lôi điện, tiêu phàm tâm tình cũng trở nên cực kỳ không vui, thấp giọng nói. Tại hoàn cảnh như vậy ở lâu, ở sâu trong nội tâm lại dương quang sán lạn người đều sẽ giữa bất chi bất giác bị đồng hóa trở nên lo nghĩ táo bạo vô so dạng này tâm tình dạng này tâm tính lại có thể nào đem chính đạo công pháp tu luyện tới cảnh giới cao thâm nếu không ngươi cho là bọn họ vì cái gì luôn luôn hướng chúng ta tiến công âu dương minh nguyệt lạnh nhạt hỏi ngược lại thất dạ giới hiếu chiến căn nguyên chỉ sợ liền cơ tại đây tiêu phàm nhẹ nhàng lắc đầu tốt ở đây thiên địa linh khí cùng toa ma giới ngược lại là không có quá lớn khác nhau hai người bọn họ vừa rời đi lôi linh cốc về sau, liền cảm thấy tươi mát chi khí, so đợi tại kia đất chết muốn thoải mái nhiều. Lôi minh thành gác cổng quản chế cũng không nghiêm ngặt, có lẽ là bởi vì lôi linh đảo cô treo hải ngoại, nhiều năm chưa từng phát sinh đại quy mô chinh chiến, thủ thành đám vệ sĩ, đều lười biếng. Hai vị ma tôn đồng thời xuất hiện, thủ thành vệ sĩ từng cái kính cẩn cực kỳ, cơ hồ liền hỏi đều không dám hỏi nhiều. Liền cho tiêu phàm cùng Âu Dương Minh Nguyệt đều cấp cho lệnh bài thông hành, cung thỉnh hai vị ma tôn vào thành. Tại cái này vắng vẻ chi địa, hai vị nguyên anh sơ kỳ Ma Tôn liền đầy đủ khoe khoang. Trong thành trật tự giành mạch, không có phát sinh bất luận cái gì biến cố. Xem ra Tư Thành chủ bị diệt sát sự tình, trong thành tạm thời còn không biết được tình hình. Tiêu Phàm vẫn chưa triệt để diệt sát đại hán áo đen nguyên thần, còn lưu lại mấy sợi tinh hồn, có lẽ chính vì vậy, hắn bản mệnh bài hoặc là đèn trong mới một mực không có xảy ra chuyện gì khác thường. Từ khi diệt sát Âu Dương Uy bị hai tên hậu kỳ đại tu sĩ truy sát về sau, tiêu phàm liền trở nên càng thêm cẩn thận. Lôi minh thành tây bộ có một cái khu vực, thiên địa linh khí nồng nặc nhất, trong thành đa số tu sĩ cấp cao, đều tại kia một vùng tu kiến động phủ của mình. Ngoại lai tu sĩ cấp cao, cũng ở bên kia thuê lại lâm thời động phủ. Tiêu phàm cùng Âu Dương Minh Nguyệt biểu hiện được không phải 10 điểm điệu thấp, thuê lại một cái linh khí thượng giai động phủ. Thực tế Âu Dương Minh Nguyệt chứa thương cần quá nhiều thiên địa linh khí, mặc dù dùng cao giai linh thạch có thể hữu hiệu làm dịu vấn đề này, nhưng vẫn là cần thiên địa linh khí nồng đậm động phủ. May mà linh thạch tại thất giả dạ giới là thông dụng, tiêu phàm tại đại hàn áo đen, họ diêm luyện thi cùng điện nhân chữ vật vòng tay bên trong, đạt được không ít kỳ chân dị bảo, cũng có số lượng không nhiều linh thạch. Dù sao ba vị này chỉ là tiến vào lôi linh cốc bắt lôi thú, cũng không phải là đi xa nhà, không cần thiết đem đại lượng linh thạch tùy thân mang theo. Cho tới nay, tiêu phàm lấy được lớn nhất một chú tiền của phi nghĩa, đến từ thiên nhai biển đằng long điện lực lão quái bọn người, lúc ấy lực lão quái sư huynh đệ cùng môn hạ đệ tử, cũng định rời đi thiên nhai biển, tiến về đại tề nước tìm nơi nương tựa hạo thiên tông, cơ hồ đem tất cả gia sản đều mang ở trên người, mỗi người đều mang theo mấy cái chữ vật vòng tay. Kết quả bị tiêu phàm một người toàn bộ vui vẻ nhận, nháy mắt liền biến thành lớn thằng giàu có. Cho nên đối với phổ thông linh thạch, tiêu phàm đã không thế nào nhìn ở trong mắt, ngược lại là số lượng đông đảo pháp bảo pháp khí, cấp bậc mặc dù không cao, tiêu phàm lại là càng nhiều càng tốt vô luận là bách hùng bang hay là vô cực môn thậm chí thiên diệu cung đều có không ít đệ tử cấp thấp những ngày pháp bảo pháp khí chính là dùng được chi vật bất quá tại đại hàn áo đen ba trên thân người đạt được phần lớn là cao giai linh thạch cùng thượng phẩm linh thạch cấp chung chất lượng cực giai ngược lại để tiêu phàm có chút hài lòng hai người vừa tiến vào động phủ tiêu phàm lập tức ống tay áo lắc một cái mười mấy cái trận kỳ trận bàn bay ra tại cửa hang bày ra trải qua nhiều lần đổi tiến vào hoa đào huyến trận âu dương minh nguyệt lẳng lặng mà nhìn xem hắn bận rộn thần sắc lạnh nhạt tựa hồ đây hết thảy đều là đương nhiên thiên kinh địa nghĩa thẳng đến hai người tiến vào mật thất âu dương minh nguyệt khoanh chân ngồi xuống tiêu phàm tại hắn một bên ngồi xuống thuận miệng nói đại trưởng lão mời mạch âu dương minh nguyệt lại không nhúc nhích chỉ là nhàn nhạt nhìn xem hắn hỏi tại lôi linh cốc thời điểm vì cái gì không giết ta tiêu phàm không khỏi sững sờ đem rỗi ra tay thu hồi lại kinh ngạc hỏi ngược lại Ta tại sao phải giết ngươi?" Âu Dương Minh Nguyệt nhẹ hừ một tiếng, khóe miệng lộ ra thần sắc khinh thường, lạnh nhạt nói, "Cái này còn cần hỏi sao? Ngươi giết cháu của ta, việc này thiên hạ đều biết. Chẳng lẽ ngươi liền không sợ? Tương lai cuối cùng sẽ có một ngày, ta sẽ giết ngươi báo thù cho hắn. Ta tương lai sẽ giết ngươi, chẳng lẽ lý do này còn chưa đủ?" Tiêu Phàm liền cười, từ tốn nói, "Tương lai ngươi nhưng có thể giết ta, cũng không phải là ta hiện tại muốn giết ngươi lý do." như thật có một ngày như vậy, tiêu mỗ tử sẽ dốc toàn lực phản kích, sinh tử thắng bại, đều có thiên định, ta cũng không phải là rất để ý. Nhưng muốn ta lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, đại trưởng lão không khỏi quá coi thường người. Âu Dương Minh Nguyệt sóng mắt lóe lên, chậm rãi đem tinh xảo thủ đoạn đưa ra ngoài. Mí mắt buông xuống, thật dài tiệp mau rung động nhẹ nhẹ mấy lần. Tiêu phàm có thể rõ ràng mà cảm ứng được, giờ khắc này, Âu Dương Minh Nguyệt là hoàn toàn buông lỏng. Không có chút nào đề phòng chi ý. Có lẽ, Âu Dương Minh Nguyệt tin tưởng tiêu phàm lời nói, có lẽ là đối với mình có cực độ tự tin, coi như đem mạch môn giao đến tiêu phàm trong tay, cũng không sợ thụ người chế trụ. Tiêu phàm cũng không đi tìm tòi nghiên cứu những này, lập tức rỗi ra ba ngón tay, nhẹ nhàng khoác lên Âu Dương Minh Nguyệt trắng nõn trên cổ tay trắng, hai mắt khép hờ, ngưng thần bắt mạch, sau một lát, tiêu phàm sau mi nhẹ nhàng nhào lên, càng nhào càng chặt, trọn vẹn một khắc đồng hồ trôi qua, mới dơ ngón tay lên, bóng người lóe lên, liền đến Âu Dương Minh Nguyệt khác một bên, lần nữa vươn tay ra. Âu Dương Minh Nguyệt không rên một tiếng, đem một cái tay khác cổ tay vươn hướng hắn. Lấy tiêu phàm thần hồ kỳ kỹ y thuật, thế mà muốn nhiều lần bắt mạch, đủ thấy Âu Dương Minh Nguyệt tình hình dưới mắt, không phải bình thường phức tạp. Âu Dương Minh Nguyệt ngược lại là thần sắc bình tĩnh như thường, không có chút nào dị dạng. Lại trọn vẹn một khắc đồng hồ trôi qua, tiêu phàm song mi khóa chặt, chậm rãi đem ngón tay thu hồi, trầm ngâm một lúc, hướng Âu Dương Minh Nguyệt thoảng qua khom người một chút, thấp giọng nói, đại trưởng lão, đắc tội Âu Dương Minh Nguyệt sóng mắt nhẹ nhàng lưu truyền, như trước vẫn là không rên một tiếng. Tiêu phàm tay phải ngón giữa và ngón trỏ cũng chỉ như kích, chậm rãi điểm ra, mục tiêu chính là Âu Dương Minh Nguyệt giữa hai ngọn núi Nguyệt Thiên Trung. Âu Dương Minh Nguyệt thật dài tiệp mau cấp tốc run rẩy mấy lần, trên mặt nhanh chóng lướt qua một vòng dị dạng ửng hồng, lại vẫn không có bất kỳ cái gì động tác, cũng không nói chuyện. Tiêu phàm ngón giữa và ngón trỏ điểm tại Âu Dương Minh Nguyệt cao ngất nhũ phong ở giữa, một cỗ hạo nhiên chính khí chậm chậm đưa vào, đồng thời ống tay áo lắc một cái, không trung ngân quang nóng lánh, 24 mai tiểu xảo liễu diệp phi đao bắn ra, đồng loạt đinh nhập Âu Dương Minh Nguyệt toàn thân 24 chỗ đại huyệt. Âu Dương Minh Nguyệt thân thể khẽ run lên, song nghi nhẹ trao lại, tựa hồ hơi có chút đau đớn. Tiêu phàm không khỏi âm thầm kinh ngạc, 24 mai liễu diệp phi đao đâm huyệt, đúng là có chút đau đớn, cái này đâm huyệt chi pháp cùng bình thường gai huyệt chi pháp, rất có khác nhau. Nhưng ở tiêu phàm nghĩ đến, lấy Âu Dương Minh Nguyệt cao thâm như vậy tu vi, một chút nhói nhói, tính được cái gì? Ai ngờ Âu Dương Minh Nguyệt vậy mà liền có phản ứng? Hẳn là nàng là loại kia hiếm thấy mẫn cảm thể chất. Lấy nhạy cảm như vậy thể chất, lại tu luyện tới hôm nay cảnh giới, danh xưng Nam Châu đại lục đại tu sĩ thứ nhất, một chân đã đặt chân ngộ linh kỳ, thực tế hoàn toàn ra khỏi tiêu phàm dự kiến. Có lẽ, chính là bởi vì Âu Dương Minh Nguyệt đặc biệt sợ đau nhức lúc này mới không ngừng ép buộc mình trở nên càng mạnh, vì như thế mới vĩnh viễn sẽ không bị người khi dễ, sẽ không cảm nhận được thống khổ. Tiêu phàm lập tức liền đem cái này kinh ngạc quên sạch sành xanh, lúc này thực tế phân tâm không được. Chỉ cần hơi có phân thần, trần bệnh bên trên tranh luận miễn xuất hiện sai lầm, kia thật đúng là sai một ly đi nhìn dặm. Lập tức bình thức tĩnh khí, đem trong lòng kia một tia dị dạng thu vào, khống chế hạo nhiên chính khí, chậm rãi tại Âu Dương Minh Nguyệt thể nội du tẩu, nguyên bản khôi phục bình tĩnh sắc mặt, lần nữa trở nên kinh ngạc, đồng thời vẻ kinh ngạc càng ngày càng đậm. Một mực giữ im lặng Âu Dương Minh Nguyệt bỗng nhiên từ tốn nói, không cần lại điều tra, ta rất sớm trước kia liền biết, mình là huyền âm lôi linh chi thể tiêu phàm đem ngón tay thu hồi đi, hít một hơi thật sâu. Huyền âm lôi linh chi thể, loại này linh thể chi hiếm thấy, ngay cả tiêu phàm đều chỉ tại nam cực y kinh trên có nhìn thấy nghe. Trong hiện thực, chưa hề đụng phải, tại thủy tổ tàng bảo các, thì sa môn thiên vương chính miệng nói cho hắn, hắn là lôi linh chi thể, nhưng tiêu phàm cảm thấy Phật tổ phán đoán suy luận là sai lầm, chỉ ít cũng không hoàn toàn chính xác. Trải qua nhiều năm như vậy nhiều lần bản thân điều tra, tiêu phàm đã có thể khẳng định trong cơ thể mình đồng thời tồn tại 9 loại khác biệt linh căn, mà lại mỗi một loại đều cực kỳ thuần khiết, vô luận hắn tu luyện loại công pháp nào, đều là làm ít công to, một ngày ngàn giảm. Loại này cổ quái tình hình, thậm chí tại Nam Cực Y Kinh bên trong đều không có ghi chép tiêu phàm chỉ ngẫu nhiên tại một bản tàn khuyết không đầy đủ thượng cổ sách thuốc bên trong nhìn thấy qua cùng loại tình hình tựa hồ được xưng là hỗn độn linh thể hỗn độn tức vô cực nghe nói loại này hỗn độn linh thể bình thường mấy chục ngàn năm mới có thể xuất hiện một cái thậm chí từ xưa đến nay có được hỗn độn linh thể căn bản liền là cùng một người chẳng qua là cái này cùng là một người tại thời kỳ khác nhau tại từng cái khác biệt giao diện hiển hóa trùng sinh mà thôi đối loại này thần thoại truyền thuyết tiêu phàm từ sẽ không coi là thật để ý, chỉ là cười trừ. Âu Dương Minh Nguyệt huyền âm lôi linh chi thể cùng thiên diệu tiên tử thiên âm chi thể đồng dạng, đều là biến dị thuần linh thể. Cùng Trần Dương loại này thuần chính kim linh thể tương đối mà nói, đều có yêu khuyết, nhưng mà đều là 10 ngàn có một thiên tài tu luyện. Thế nhưng là, quý tông hạo Dương Thần Lôi, chính là nổi tiếng thiên hạ đến Dương Thần Lôi. Chốc lát, tiêu phàm mới trầm giọng nói, lôi linh thể là tu tập lôi đình công pháp nhân tuyển tốt nhất, điểm này đã không thể nghi ngờ hỏi nhưng mà huyền âm lôi linh thể lại nhất định phải tu luyện trí âm thần lôi mới có thể làm ít công to tu luyện đến dương thần lôi từ trên căn bản chính là một sai lầm âu dương minh nguyệt khóe miệng nhẹ nhàng kéo một cái lộ ra một tia trào phúng chi ý cũng không biết là tại mỉa mai đừng người vẫn là tại mỉa mai chính mình ta huyền âm linh thể là ẩn tính lúc trước tu luyện hạo dương thần lôi thời điểm người người đều nói ta là lôi linh chi thể là trời cao chiếu cố hạo thiên tông chính ta cũng cho là như vậy thẳng đến ta ngưng kết nguyên anh về sau, mới rốt cục phát hiện, ta là huyền âm linh thể. Nếu như là ngươi, ngươi sẽ làm sao? Âu Dương Minh Nguyệt hỏi ngược lại, tiêu phàm lại sửng sốt, làm sao bây giờ? Nói thực ra, tiêu phàm nếu như đụng phải tình hình như vậy, thật đúng là không tốt quyết định. Nếu như tại mở đầu tu luyện hạo dương thần lôi thời điểm, liền phát hiện mình huyền âm linh thể, vậy ngược lại tốt xử lý, lập tức đình chỉ tu luyện, thay thích hợp trí âm lôi điện tu luyện. Nhưng mà đã ngừng kết nguyên anh, tốn hao trên dưới 100 năm thời gian, Hạo Dương Thần Lôi đã cùng mình huyết mạch tương liên, xâm nhập kinh lạc Bách Hải, lúc này, lại nơi nào nói là bỏ qua liền có thể bỏ qua. Tán công trùng tu, lãng phí trên dưới 100 năm khoảng chừng ngược lại là thứ yếu, có hay không còn có thể lần nữa ngưng kết nguyên anh, thật sự rất khó nói. Chỉ ít tại tu chân giới, còn chưa từng nghe nói qua cùng là một người có thể hai lần ngưng kết nguyên anh. Những cái kia bản thân bị trọng thương rơi xuống cảnh giới tu sĩ, cũng vẻn vẹn chỉ là công lực giảm lớn, Nguyên Anh vẫn chưa tiêu tán, chậm rãi đem thương thế phục hồi như cũ, lại một chút xíu khôi phục Nguyên Anh cảnh giới, chỉ là thời gian dài ngắn vấn đề. Cùng triệt để tán công, là hoàn toàn khác biệt hai việc khác nhau. Chố mắt một lát, tiêu phàm mới lần nữa khom người một chút, từ đáy lòng nói, đại trưởng lão cơ trí trời sinh, bội phục câu nói này không có chút nào qua loa ý nhạo báng, quả thật phát ra từ tiêu phàm nội tâm. Lấy trí âm chi thể, tu luyện đến dương thần công, thế mà có thể cô động Nguyên Anh, đạt đến tại đại thành chi cảnh, trong lúc đó gian nan khốn khổ khó nói lên lời âu dương minh nguyệt lại làm được quả thật là cơ chí trời sinh kỳ tài cái thế âm cực thì dương sinh dương cực thì âm sinh cổ kim giống nhau âu dương minh nguyệt chậm rãi nói tiêu phàm sau nghi nhưng lại nhẹ nhàng nhào lên nói thế nhưng âm cực dương sinh dương cực âm sinh đều đều có mức cực hạn dương chính là dương âm chính là âm thiên địa tự nhiên lý lẽ ngạnh sinh sinh đảo ngược cố nhiên có thể quản được nhất thời lại cuối cùng khó mà lâu dài nếu như âu dương minh nguyệt ngay từ đầu liền tu luyện trí âm thần lôi lấy nàng như thế hiếm thấy linh thể cùng trời sinh cơ trí dưới mắt chỉ sợ sớm đã đột phá đến ngộ linh kỳ mà sẽ không một mực vây ở nguyên anh hậu kỳ đỉnh phong cảnh giới chậm chạp khó mà nâng cao một bước đây chính là chúng ta ở chỗ này nguyên nhân âu dương minh nguyệt nhìn hắn một cái từ tốn nói tiêu phàm trần chờ một chút vẫn là nói nếu như thiên hương ngọc lộ thật có trong truyền thuyết công hiệu nghịch thiên cũng liền thôi vạn nhất truyền ngôn không xác thực lại nên làm như thế nào? Lấy trí âm chi thể tu luyện đến dương thần lôi, vốn là nghịch thiên hành sự. Có thể tu luyện tới nguyên anh hậu kỳ đại thành, xem như trường hợp đặc biệt bên trong trường hợp đặc biệt. Tiêu phàm cho tới nay đều không phải như vậy tin tưởng, thiên hương ngọc lộ thật có trong truyền thuyết nghịch thiên hiệu quả. Âu Dương Minh Nguyệt lại nhìn hắn một cái, trên mặt hiện lên một vòng dị dạng nhan sắc. Tử sinh có mệnh, giàu có nhờ trời. Trên bầu trời mây xám dày đặc, điện tránh lôi minh, mưa như chút nước mà hạ mây xám phía dưới, hai ngọn núi đột một từ mặt đất mọc lên, xuyên thẳng vân tiêu, cực kỳ hiểm trở, khí thế khinh người. Bạo trong mưa, hai đạo nhân ảnh đứng sóng vai, đứng tại một bên trên ngọn núi, một nam một nữ, nam thân hình cao lớn, trang phục kỳ lạ, tựa như một ít viễn cổ bộ lạc đại tư tế, nữ tương đối mà nói, dáng người muốn kiều nhỏ rất nhiều, ăn diện đồng dạng kỳ lạ, tựa hồ cùng nam tử là đến từ cùng một cái viễn cổ bộ lạc. Nhưng cái này hai tên viễn cổ tư tế trên thân, lại lộ ra cường đại linh áp, nhất là nam tử kia rõ ràng là nguyên anh trung kỳ tu sĩ nữ tử tu vi hơi thua cũng có nguyên anh sơ kỳ cảnh giới hai người đứng thẳng tại bạo trong mưa mặc cho to lớn giọt mưa cuồng bạo đánh vào người không thèm để ý chút nào ánh mắt của hai người đều một mực nhìn chằm chằm phía trước chân trời nam tử thần sắc bình tĩnh nữ tử lại tựa hồ có chút lo nghĩ sư huynh vật kia sẽ từ nơi này qua a à. chốc lát nữ tử nhịn không được trầm giọng hỏi nam tử nhẹ gật đầu nói Linh Quan thành truyền đến tin tức, vật kia tựa hồ muốn vượt biển mà đi. Nơi này là tiến về phổ cát hải hạp phải qua đường. Vật kia nếu như không đi phổ cát hải hạp, cũng liền thôi, bằng không mà nói, nhất định sẽ đi qua nơi này hừ, nếu như nó thật nghĩ vượt biển mà chạy, phổ cát hải hạp chính là duy nhất thông đạo. Lấy tình hình của nó, nếu như dám đi truyền tống trận, quả thực chính là đưa hàng tới cửa nữ tử hừ lạnh nói. Nam tử mỉm cười, nói, chính là cái đạo lý này. Lần này Linh Quan lệnh bài là đại linh quan tự mình phát ra tới, để vợ chồng chúng ta ở đây chặn đường, liệu hẳn là sẽ không sai kỳ trang nữ tử nhẹ nhàng gật đầu, chốc lát, giống như là tự nhủ nói, linh quan trên lệnh bài bổ sung tin tức nói, vật kia một bộ còn sống thổ ma ngẫu, lại có nguyên anh trung kỳ cảnh giới. Cái này tựa hồ khả năng không lớn a, chúng ta linh quan môn tại cái này bèo tấm biển cũng coi là có phần có danh tiếng tông môn, tinh nhiên ma ngẫu nhiều năm như vậy, cũng luyện chế không ra một bộ nguyên anh trung kỳ ma ngẫu, chớ nói chi là còn sống trong giọng nói tràn ngập nghi hoặc chi ý, nam tử cao lớn lắc đầu, nói, chúng ta linh quan môn mặc dù không phải vu linh một mạch chính tông nhất truyền thừa, nhưng cũng không tính quá lệch chi nhánh. Đại linh quan còn tu luyện tới nguyên anh hậu kỳ cảnh giới. Chúng ta luyện chế không ra nguyên anh trung kỳ cảnh giới ma ngẫu. Không phải truyền thừa không tốt, mà là thu thập không đủ nhiều như vậy quý báu vật liệu vô luận ma ngẫu hay là khôi lỗi, cấp bậc càng cao, càng là khó mà luyện chế. Cùng tu sĩ tiến giai đồng dạng, là trình bao nhiêu tỷ lệ giảm bớt. Tỷ như một môn phái, khả năng có mấy người đều có thể tu luyện đến kim đan hậu kỳ cảnh giới, chưa hẳn liền có người có thể đột phá sau cùng bình cảnh. Ngưng kết nguyên anh thành công, đây cũng là thiên đạo chi lực đối tu chân giới hạn chế. Tu sĩ cấp cao quá nhiều, tu chân tài nguyên căn bản cũng không thoa phân phối. Luyện chế ma ngẫu khôi lỗi thú càng là như vậy, cao cấp ma ngẫu cùng khôi lỗi nếu là có thể tùy ý luyện chế ra đến, nơi nào còn có những tông môn khác đường sống. Mặc kệ là nhân loại hay là thú tộc, có thể không ngừng tiến dai, là bởi vì đều là vật sống. Có trời sinh linh tính, khôi lỗi ma ngẫu đều là tử vật, liền cần càng nhiều tài liệu chân quý để đền bù linh tính không đủ. Tiêu phàm đem thổ ma ngẫu cảnh giới tăng lên tới nguyên anh trung kỳ, chẳng những sử dụng thổ nguyên tinh, địa nguyên trọng thạch. Vô cấu tịnh thổ những ngày cực kỳ hiếm thấy thổ thuộc tính vật liệu, còn tan đi vào một viên linh thạch cực phẩm. Dạng này xa xỉ, tuyệt không phải môn phái bình thường có thể có được nhất là linh thạch cực phẩm quá hiếm có. Cho nên đại linh quan đối cỗ này ma ngẫu mới để ý như vậy, không tiếc bất cứ giá nào, cũng muốn đưa nó cầm xuống kỳ trang nữ tử nghĩ nghĩ, vẫn còn có chút không hiểu nhiều lắm. Nhíu mày hỏi, thế nhưng là, còn sống ma ngẫu, là có ý gì? Nam tử cao lớn cười cười, nói, cái này ta cũng không phải rất rõ ràng, linh quan trên lệnh bài bổ sung tin tức nói đến thật không minh bạch. Bất quá ta nghĩ, hẳn là cỗ này ma ngẫu tương đối đặc biệt. Chúng ta nghiên cứu ma ngẫu nhiều năm như vậy, người có thể thấy được qua rời đi chủ nhân, đơn độc hành động ma ngẫu. Kỳ trang nữ tử lắc đầu, nói, kia không có khả năng. Ma ngẫu chỉ có hai hồn năm phách, không có chủ nhân chỉ lệnh, chính là cái tử vật, sao có thể đơn độc hành động. Nam tử cao lớn trầm ngâm nói, ta một mực đang nghĩ, có lẽ là bị người nào lâm thời đoạt xá. Đoạt xá, đoạt ma ngẫu bỏ, kia làm sao có thể. Ma ngẫu là tử vật, không có nhục thân tẩm bổ, Ai nguyện anh có thể tại ma ngẫu bên trong đợi lâu, không bao lâu liền sẽ suy yếu không chịu nổi, cuối cùng trở nên ngơ ngơ ngác ngác. Dạng này phong hiểm, ai nguyện ý đi bốc lên? Nam tử cao lớn lời còn chưa dứt, kỳ trang nữ tử liền đem đầu lắc như là phát lang chống tương tự, luôn miệng nói dưới mắt ta cũng không thể xác định đến cùng là chuyện gì xảy ra. Cùng vật kia đến, chúng ta tận mắt chứng kiến một chút, há không liền nhất thanh nhị sở rồi? Nam tử cao lớn vừa cười vừa nói, nói đến cũng là bất quá, sư huynh, đại linh quan chỉ là để chúng ta chặn đường vật kia, người đem 18 âm ngẫu mang ra tới làm cái gì? Kỳ trang nữ tử lại có chút không hiểu, kia 18 cô âm ma ngẫu, thế nhưng là vợ chồng bọn họ hai sau cùng áp đáy hòm thủ đoạn, không đến tính mệnh du quan quan trọng trước mắt, tuyệt sẽ không dễ dàng vận dụng. Dưới mắt chấp hành như thế cái nhiệm vụ đơn giản, trượng phu lại đem mạnh nhất đòn sát thủ đều làm sắp xuất hiện đến, thật là khiến người khó hiểu. Chặn đường, ai nói ta muốn chặn lại vật kia, Ta muốn đem nó cầm xuống." Nam tử cao lớn không chậm trễ chút nào nói, "Kỳ trang nữ tử giật nảy cả mình, nói, "Không phải đâu, sư huynh. Đây chính là đại linh quan chỉ mặt gọi tên nhất định phải, chúng ta coi như đưa nó cầm xuống, lại thế nào hướng đại linh quan bàn giao?" Nam tử cao lớn cười lạnh một tiếng, nói, "Hắc hắc, chỉ cần chúng ta tay chân lưu loát điểm, gọn gàng mà linh hoạt đem vật kia cầm xuống, đại linh quan hỏi tới, chúng ta đại khái có thể nói cho hắn, vật kia căn bản liền không có từ nơi này qua." chẳng lẽ hắn còn có thể điều tra phủ đệ của chúng ta không thành. Có như thế một bộ nguyên anh trung kỳ ma ngỗ nơi tay, người ta vợ chồng hai người thực lực đại trướng. Đợi ngày sau đại linh quan tỏa hóa, cái này linh quan môn đại linh quan chi vị, còn không phải rơi vào trong tay chúng ta. Sư muội người cũng đừng quên, đại linh quan niên kỳ. Kỳ trang nữ tử lập tức ánh mắt sáng lên, liên tục gật đầu, tựa hồ đối với này có phần chấp nhận, nhưng lập tức lại lo lắng, nói, vạn nhất đại linh quan biết, lại nên như thế nào cái kia cũng đơn giản, liền đem vật kia giao cho hắn tốt. Bất quá, chặn đường vật kia cùng bắt được nó, nhưng là hoàn toàn khác biệt hai chuyện khác nhau, dù coi như là đại linh quan, cũng không thể cứ như vậy tay không từ trong tay chúng ta lấy đi vật kia, tổng phải có điều biểu thị mới là nam tử cao lớn lập tức đáp, sớm đã tính trước kỹ càng. Kỳ trang nữ tử cúi đầu, cẩn thận đem việc này trước trước sau sau đều nghĩ một lần, xác nhận không có vấn đề gì, cái này mới nhẹ nhàng thở vào một cái, hoàn toàn yên lòng. Từ đầu đến cuối, hai người bọn họ đều không có thảo luận muốn như thế nào đối phó vật kia. Đối với tu sĩ khác đến nói, có Nguyên Anh Trung Kỳ Tu Vi ma ngẫu, tuyệt đối là một cái ác mộng, dù coi như đồng dạng là Nguyên Anh Trung Kỳ Tu Sĩ, cũng tuyệt không nguyện ý cùng ma ngẫu giao thủ. Ma ngẫu vô tri không sợ, không chiến đấu đến một khắc cuối cùng, quyết không bỏ qua. Một đôi một, cùng giai tu sĩ quả quyết không phải ma ngẫu đối thủ. Nhưng đối với bọn hắn đến nói, cái này lại mảy may không cần lo lắng thân là linh quan môn tu sĩ cấp cao, bọn hắn rất rõ ràng, muốn thế nào đối phó ma ngẫu. Mây sám càng thêm buông xuống, điện tránh lôi minh, mưa rơi càng thêm mãnh liệt. Hạt mưa lớn chừng hạt đậu vừa đánh tới trên thân hai người, lập tức bốc hơi không còn thấy bóng dáng tăm hơi, nam tử cao lớn chỉ là chuyên chú nhìn về phía xa xa chân trời, bỗng nhiên lông mày khẽ động, thấp giọng nói, đến. Kỳ trang nữ tử nghe xong, lúc này ống tay áo lắp một cái, một cỗ hắc vụ cuồn cuộn mà lên, trong khoảnh khắc liền đem hai người thân thể bao phủ hoàn toàn, tại biến mất tại chỗ e rằng hình vô tung, không có để lại nửa điểm vết tích. Trừ mưa như chút nước, cuồng phong gào thét, trong sơn cốc lại không có động tính khác. Sau một lát, một đạo thổ hoàng sắc độn quang tách ra mưa to, từ chân trời kích xạ mà đến, tốc độ bay cực kỳ kinh người. Độn quang bên trong, bao vây lấy một cái cao bảy thước thổ bóng người màu vàng, chính là thần toán tử nguyên thần phụ thể thổ ma ngẫu, thỉnh thoảng hướng về sau nhìn quanh một chút, Mặc dù Ma Ngẫu trên mặt một mảnh hờ hững, hoàn toàn không có biểu lộ, nhưng cũng nhìn ra được, Thổ Ma Ngẫu giờ phút này tựa hồ tâm sự nặng nề. Vô luận là ở đâu bên trong, một bộ sẽ tự do hành động Ma Ngẫu, đều là kinh thế như vậy hãi tục. Thổ Ma Ngẫu tốc độ bay cực nhanh, trong nháy mắt liền đến hai ngọn núi ở giữa, bỗng nhiên bỗng nhiên dừng lại bước chân, huyết hồng trong hai mắt, bắn ra hai đạo tinh quang, hướng bên trái vách núi quét tới, ông ông quát, là ai lén lút tránh ở nơi đó, cút ra đây. A à, một tiếng ồ ngạc nhiên thanh âm truyền ra trên vách núi một trận gợn nước ba động lộ ra nam tử cao lớn cùng kỳ trang nữ tử thân ảnh đạo hữu thật mạnh thần niệm chi lực thần toán tử ánh mắt tại trên thân hai người quét qua liền là âm thầm thở vào một cái cười lạnh nói hai vị là chuyên tại chỗ này chờ đợi tại hạ sao các ngươi cũng là linh quan môn tu sĩ nam tử cao lớn càng thêm kinh ngạc nói đạo hữu thật là làm cho ta lau mắt mà nhìn liền tại dưới xuất thân cũng có thể liếc thấy được đi ra thần toán tử lạnh lùng nói vậy thì có cái gì khó khăn, người nhóm khí tức trên thân, cùng ứng nào đó dưới mắt tạm cư cỗ này thể xác giống nhau như đúc. Xem ra các ngươi là chắc chắn sẽ không nhường đường, thần toán tử ứng linh trạch những người nào, nháy mắt liền đem thế cục thấy nhất thanh nhị sở. Nam tử cao lớn mỉm cười nói, nguyên lai like là đáp bạn, thất kính. Ta thầm nghĩ bạn kỳ thật hiểu lầm, ngu phu phụ đối đạo hữu cũng vô ác ý. Chỉ là tại hạ nghiên cứu ma ngẫu nhiều năm, đạo hữu loại tình hình này thật đúng là lần đầu kiến thức, vì vậy trong lòng nghi hoặc nghĩ mời đạo hữu đi hàn xá nấn ná mấy ngày tốt hướng đạo hữu thỉnh giáo quả nhiên mặc dù ứng linh trạch nguyên thần giấu ở thổ ma ngẫu thể nội trong lúc nhất thời không phát hiện được là cảnh giới cỡ nào nhưng người này có thể nhẹ nhàng như thường điều khiển một bộ nguyên anh trung kỳ thổ ma ngẫu thần thức cường đại không cần phải nhiều lời ứng linh trạch cười lạnh một tiếng nói loại này nói nhảm các ngươi hay là giữ lại đi dỗ tiểu hài từ tốt ứng nào đó không có thời gian cùng các ngươi nói mò một câu để hay là không nhường thần toán tử ứng linh trạch tại Nam Châu Đại Lục Đại Danh Đỉnh Đỉnh, chính là vạn người kính ngưỡng cao nhân, ngôn từ ở giữa lại không chút khách khí, thô tục vô so. Chỉ có nghe lần này ngôn ngữ, lại có ai có thể nghĩ tới, vị này thế mà là danh xưng bắc địa thần toán thứ nhất Đại Tông Sư. Người người này coi là thật không biết tốt xấu, đều đã thành kẻ liều mạng, hay là hung ác như thế hoành phách nói, chẳng lẽ vợ chồng ta sợ ngươi sao? Nam tử cao lớn còn thì thôi, kỳ trang nữ tử giận tím mặt, quát không sợ càng tốt hơn ứng linh trạch là thật không có thời gian cùng bọn hắn tại cái này vô ích, ai biết đám kia bám dai như đỉa truy binh lúc nào sẽ đuổi đi lên. Hai tháng này, hắn cơ hồ một khắc không đứng ở trên đường chạy trốn, tránh né linh quan môn những cái kia điên cuồng linh thu đuổi bắt. Ai ngờ chẳng những không có vứt bỏ bọn hắn, ngược lại bị càng quấn càng chặt. May mà cỗ này thổ ma ngẫu lúc trước tan tiến vào viên kia linh thạch cực phẩm, linh lực dồi dào, đủ để treo chống hai tháng này đào vong cùng chiến đấu, bằng không mà nói, thật đúng là muốn thúc thủ chịu trói. Bị đuổi đến quá gấp, hắn cơ hồ ngay cả một lần nữa luyện hóa linh thạch bổ sung linh lực thời gian đều không có. Trước mắt cái này hai tên linh tu, bất quá một tên trung kỳ tu sĩ một tên sơ kỳ tu sĩ, ứng linh trẻ căn bản liền không nguyện ý cùng bọn hắn nói nhảm, sớm một chút giải quyết bọn hắn, vội vã bay qua phổ cắt hải hạp, hướng lôi linh đảo bên kia xuất phát mới là chính đồ. Hắn có thể cảm ứng được tiêu phàm cùng Âu Dương Minh Nguyệt ấn ký ngay tại lôi linh đảo bên kia, chỉ cần ba người tụ hợp, tự nhiên là nhiều mấy phân sức tự vệ. Tiếp chiêu đi, một trận linh sáng nóng lánh, ứng linh chẹt trong tay cầm hai viên to lớn thổ hoàng sắc cự trùy, thân thể nhoáng một cái, hóa thành một đạo thổ hoàng sắc gió lốc, liền hướng kỳ trang nữ tử mãnh kích mà đi. Đặt trước kia, thần toán tử là thật không thích hướng dạng này đấu pháp, thực tế cũng quá cấp thấp, có sai lầm hắn đường đường nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ mặt mũi. Thế nhưng cùng thổ ma trùng hợp ngẫu nhiên thể khoảng thời gian này, ứng linh trạch ngược lại là chậm rãi cảm giác ra loại này đấu pháp chỗ tốt tới. Thổ ma ngẫu ưu thế lớn nhất chính là lực lớn vô cùng, đồng thời tự thân năng lực tái sinh kinh người, rất khó bị bình thường phương pháp triệt để phá hủy. Có cái này hai đại ưu thế, chém giết gần người, đón đánh cứng rắn nệ. Ngược lại thành tốt nhất hình thức chiến đấu, rất nhiều cùng giai tu sĩ, chính là bị thổ ma ngẫu loại này nhìn như dã man, không có biến hóa chút nào cũng không có chút nào hậu thủ vụng về chiêu thức đánh bại. Thường thường mấy hiệp xuống tới, liền ngăn cản không nổi, chỉ có thể chạy trôi chết. Cái này hai tên linh tu xem xét cũng không phải là loại kia am hiểu chém giết gần người luyện thể tu sĩ. Hừ, kỳ trang nữ tử không kinh hoàng chút nào, thậm chí ngay cả nhìn cũng không nhìn ứng linh trạch một chút. Tựa hồ đối với hắn dạng này chiêu thuật sớm nằm trong dự liệu, chỉ là hư lạnh một tiếng, phối hợp ống tay áo lắc một cái, chỉ thấy một đám bóng đen nổi lên, còn không đám người thấy rõ ràng là loại nào sự vật, liền hướng bốn phương tám hướng bay đi nam tử cao lớn thân thể nhoáng một cái, liền ngăn ở thê tử trước người. Vỗ bên hông, một cái treo tiểu xảo áo ra liền bay dương mà lên, nam tử cao lớn chộp trong tay, hướng xuống khẽ đảo, lập tức ảo ảo tiếng nước chảy đại tác. Một cỗ trắng bóng sóng nước, từ trong túi ra đổ xuống mà ra, đảo mắt liền biến thành cuồn cuộn sóng lớn, hướng về thổ ma ngẫu càn quét mà đi. Cái này áo ra nhìn qua cực kỳ cổ phác, thậm chí là rách nát không chịu nổi, không chút nào thu hút, ai ngờ lại là một kiện hiếm thấy thủy thuộc tính dị bảo, lộ ra cực kỳ cường đại linh áp, dường như không đang tìm thường pháp bảo cực phẩm phía dưới. Ngũ hành sinh khắc, mậu thổ khắc quỷ thủy, nhưng mà cái này cuồn cuộn sóng lớn càn quét mà đi. Nháy mắt liền đem thổ ma ngẫu biến thành màu vàng gió lốc bao phủ trong đó, làm cho cực kỳ nhanh nhẹn thổ ma ngẫu động tác lập tức trở nên chậm chạp vô so. Nam tử cao lớn gặp một lần thủy thuộc tính pháp bảo công kích hữu hiệu, lập tức đại hỉ, miệng lẩm bẩm, trong tay từng đạo pháp quyết đánh ra, chỉ thấy cuồn cuộn sóng lớn bên trong, hiện ra từng cỗ thân cao hơn một trượng, diện mục mơ hồ không rõ thủy nhân, tay cầm trong suốt đao súng kiếm kích, nhao nhao hướng xuống đất ma ngẫu công sát mà đi. Những này nước trên thân người lộ ra một cỗ vu linh tà khí, rõ ràng là từng cỗ nước ma ngẫu, mặc dù cấp bậc không cao, chỉ có kim đan sơ trung kỳ cảnh giới, nhưng đều là từ một món pháp bảo diễn hóa mà đến, bên này vô cùng ghê gớm. Thổ ma ngẫu dày đặc thân thể bị hồng thủy một thấm, lập tức liền biến thành bùn loáng rơi li, li biết bao dính. Nếu như là phổ thông hồng thủy, thổ ma ngẫu tự nhiên không sợ hãi chút nào, nhưng cái này thủy thuộc tính pháp bảo, lại là nam tử cao lớn chuyên môn tế ra tới đối phó thổ ma ngẫu đòn sát thủ một trong, há có thể cùng bình thường hồng thủy đánh đồng. Mười mấy cỗ nước ma ngẫu tay cầm đao súng kiếm kích đánh tới, thổ ma ngẫu lại không có chút nào kháng cự chi lực, trong khoảnh khắc liền bị chém thành từng đoàn từng đoàn bùn loãng ba, hòa tan tại cuồn cuộn hồng trong nước. Mắt thấy thổ ma ngẫu bị chém vỡ, nam tử cao lớn lại không chút nào nhẹ nhõm chi ý, sắc mặt ngược lại trở nên càng thêm ngưng trọng, miệng lẩm bẩm, trên tay pháp quyết liên tục đánh ra, cuồn cuộn hồng thủy lập tức nhao nhao hướng dưới chân đại địa chui vào. Sau một lát, thổ ma ngẫu thân hình cao lớn từ hơn 10 trượng bên ngoài hiển lộ ra, trên thân vẫn như cũ rơi li li, nước động chưa khô. Thuật độn thổ chính là thổ ma ngẫu sở trường nhất Việt chiêu một trong, nam tử cao lớn đã sớm phòng bị đến một chiêu này, cho hắn đến cái tiên hạ thủ vi cường. Rất tốt, ta cũng không nghĩ tới, các ngươi vậy mà đã sớm chuẩn bị. Thổ Ma Ngẫu trên mặt màu đỏ ánh mắt hướng bên này quét qua, lạnh lùng nói. Nam tử cao lớn cười ha ha một tiếng, nói, "Đáp bạn mặc dù pháp lực cao thâm, vợ chồng ta lại là linh quan môn linh tu, khác không dám nói, đối Ma Ngẫu có thể nói tinh thông cực kỳ. Đáp bạn đã phụ thể tại Ma Ngẫu phía trên, muốn từ vợ chồng ta lòng bàn tay chạy thoát, sợ là có chút khó khăn ta cả đời này, không có khác, liền nghiên cứu cái Ma Ngẫu." Hừ hừ dựa vào một kiện nho nhỏ thủy thuộc tính bảo vật, liền cho rằng có nắm chắc tất thắng A. Ứng linh chạy cười lạnh một tiếng, đạo hữu đừng bảo là miệng, có thể thắng được chúng ta lại nói. Nam tử cao lớn hắc hắc cười lạnh, trên tay không ngừng chút nào, pháp quyết ngay cả điểm đánh ra, chỉ thấy bốn phía bỗng nhiên từ lòng đất sông ra từng đạo thô to cột nước, lấy thổ ma ngẫu làm trung tâm, dần dần hình thành một cái từ to lớn suối phun tạo thành vòng tròn, đường kính hơn 20 trượng, đem thổ ma ngẫu xong bao vây hết trong đó. Bên này đánh cho náo nhiệt, kỳ trang nữ tử nhưng thủy trung chính mắt cũng không nhìn chúng một chút, chỉ là hai mắt khép hờ, miệng lẩm bẩm, trong tay cầm một cái màu vàng sẫm cũ nát đồng linh, phát ra đinh linh linh tiếng vang, nghe vào trong tai, có chút quái dị. Ngay sau đó, kia từng đạo thô to cột nước, hóa thành từng cỗ nước ma ngẫu, dương cung lắp tên, đồng loạt nhắm chuẩn thổ ma ngẫu. Phóng, nam tử cao lớn miệng bên trong một tiếng quát nhẹ, nước ma ngẫu nhẹ buông tay, mấy chục đạo thô to thủy tiến, hướng vây ở trung ương thổ ma ngẫu kích bắn đi. Điêu trùng tiểu kỹ, cũng dám bêu xấu, ứng linh chạch hừ lạnh một tiếng, thổ ma ngẫu trong hai mắt hồng quang lóe lên, liền muốn thi triển tuyệt kỹ, bỗng nhiên ở giữa, lại chỉ cảm thấy đầu não một choáng, vậy mà thần hồn lay động, toàn thân linh lực không ngưng tụ lên nổi, chiêu thuật vừa mới thi triển đến một nửa, liền tự động tán đi. Mấy chục đạo thủy tiến phóng tới, lập tức tại thổ ma ngẫu trên thân bắn ra mấy chục cái lỗ thủng, đảo mắt hóa thành một bãi bùn loáng, khô tàn trên mặt đất nhanh, chấn áp thần hồn của hắn. Nam tử cao lớn sắc mặt càng thêm nghiêm trọng, hai tay liền động, toàn thân pháp lực lượng đem hết sạch ra, hồng thủy đại trận hướng ở giữa một chút xíu áp xúc mà đi. Trong lúc này, tựa hồ hắn đã chiếm hết thượng phong, đánh cho thổ ma ngẫu hoàn toàn không có sức lực chống đỡ, nhưng mà hắn trong lòng hiểu rõ, vẻn vẹn chỉ bằng một món pháp bảo, quả quyết không có khả năng chân chính ép kiềm chế được dạng này cao dai thổ ma ngẫu, dưới mắt chỉ là tạm thời cầm giữ hành động của nó thôi. Chân chính đòn sát thủ, vẫn là hắn áp đáy hòm 18 cô âm ma ngỗ. Nghe tới trượng phu thúc dục kỳ trang nữ tử bỗng nhiên cắn đầu lưỡi một cái, phốc một tiếng, phun ra một ngụm lớn máu tươi, lập tức hóa thành một đoàn tiên diễm huyết phụ tràn ngập ở trong hư không, trong khoảnh khắc liền bị trong tay nàng màu vàng sậm cũ nát đồng linh hấp thu sạch sẽ. Kia cũ nát đồng linh lập tức quang hoa đại phóng, đinh linh linh tiếng chuông càng thêm thanh thúy, tràn đầy khí thức tà ác. Cùng lúc đó, 18 cái tiểu đồng linh cũng tại hồng thủy đại trận bên ngoài nổi lên, chính là lúc trước nữ tử áo đen thả ra kia một đống màu đen sự vật, lại là 18 cái màu vàng sậm tiểu đồng linh, đồng thời phát ra đinh linh linh giòn vang, cùng kỳ trang nữ tử trong tay đồng linh hô ứng lẫn nhau. Cứng rắn mặt đất, đất vàng đá vụn cuồn cuộn, từng cỗ đen như mực hình người ma ngẫu, từ dưới mặt đất phá đất mà lên. Những này hình người ma ngẫu vóc dáng kiểu nhỏ, phong nhũ kiểu đồn, vậy mà cực giống trần như nhộng tuổi trẻ thiếu nữ, chỉ là khuôn mặt mơ hồ vặn vẹo, lộ ra cực kỳ dữ tợn đáng sợ. 18 cỗ đen nhánh thiếu nữ ma ngẫu, hai tay ôm ngực, miệng bên trong phát ra rên rỉ cực kỳ thống khổ tiếng kêu thảm thiết, cùng đỉnh đầu đồng linh tiếng chuông hô ứng lẫn nhau, tà mị vô so. Vừa mới bị nước ma ngẫu bắn thành một bãi bùn loãng thổ ma ngẫu, nhưng lại dần dần hướng một chỗ hội tụ, dần dần ngưng tụ thành hình. Kỳ trang nữ tử thấy thế, trong mắt tàn khốc lóe lên, chu cái miệng nhỏ, lại là một ngụm máu tươi phun ra, hóa thành huyết vụ, bị cũ nát đồng linh hấp thu sạch sẽ, kia đồng linh mặt ngoài càng thêm máu mịt mờ, mùi máu tanh xông vào mũi, tiếng chuông lại càng thêm cấp bách. Liên tiếp phun ra hai ngụm máu tươi, kỳ trang nữ tử nguyên bản hồng nhuận hai gò má biến thành màu trắng bệch, trơn bóng trên trán, mồ hôi gợn sóng mà hạ. Hiền thấy như vậy không tiếc chân nguyên thôi động pháp bảo, làm nàng nguyên khí tổn hao nhiều. Nhưng muốn lấy một bộ nguyên anh trung kỳ ma ngẫu, không dưới điểm huyết vốn, quả quyết không được. Vừa mới ngưng tụ thành hình thổ ma ngẫu tại 18 cô âm ma ngẫu công kích phía dưới, lần nữa trở nên lung lay sắp đổ nam tử cao lớn thấy thế, lập tức thúc động trong tay pháp bảo, mấy chục cỗ nước ma ngẫu một lần nữa dương cung lắp tên, chuẩn bị lại một lần nữa xuất thủ. Hắn tin tưởng, chỉ cần lại vì thê tử tranh thủ một chút thời gian, tại âm ma ngẫu tấn công mạnh phía dưới, chiếm cứ thổ ma ngẫu cái kia đạo nguyên thần, nhất định duy trì không được. Cùng diệt sát người này nguyên thần về sau, thổ ma ngẫu liền dễ như trở bàn tay. Hắc hắc, rất tốt, lão tử ngược lại là không nghĩ tới, các người hai cái này tiểu bối, còn có dạng này yêu tà thủ đoạn. Đúng lúc này, lùng lay sắp đổ thổ ma ngẫu miệng bên trong phát ra nghiến răng nghiến lợi tiếng cười, rét căm căm, nghe được lòng người bên trong phát mau. Bất quá, dựa vào loại này hạ lưu thủ đoạn, liền muốn đánh bại ta ứng linh trạch kia là mơ mộng hão huyền. Không tốt, hắn muốn liều mạng. Sư muội nam tử cao lớn sắc mặt lập tức biến, cao giọng quát. Kỳ trang nữ tử cắn răng một cái, trên mặt hốt nhiên nhưng hiện ra hai bôi cực không bình thường đỏ ửng miệng hơi mở, cái thứ ba máu tươi phun tới đây là đang liều mạng. Đúng lúc này, một cổ bá đạo tuyệt luân khí tức khủng bố, bỗng nhiên từ thổ ma ngẫu thể nội bộc phát ra, nháy mắt đã đột phá nguyên anh trung kỳ ràng buộc, bay thẳng hậu kỳ đại tu sĩ cảnh giới. Đây là có chuyện gì? Nam tử cao lớn lập tức trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy hãi nhiên muốn tuyệt chi sắc. Cái này thổ ma ngẫu rõ ràng chỉ có nguyên anh trung kỳ cảnh giới, làm sao lại bộc phát kinh khủng như vậy khí tức cường đại. Bất quá lúc này, đã dung không được hắn nghĩ lại nháy mắt trước mắt kim quang lóa mắt, lóa mắt sinh huy. Một kiện tròn dẹp hình pháp bảo, bắn ra, giữa không trung phi tốc xoay tròn, đón gió phồng lớn, trong nháy mắt, liền biến thành mấy trượng chi cự. Nhìn kỹ lại, nam tử cao lớn cùng kỳ trang nữ tử cũng không khỏi phải trợn mắt hốc mồm. Cái này kim quang lóng lánh cự hình pháp bảo, vậy mà là một cái tiền tài. Phàm tục thế giới lưu thông sử dụng, thường thấy nhất tiền hình tròn phương lỗ. Phàm là thế tục giới tiền, cho tới bây giờ liền chưa từng thấy qua khổng lồ như vậy, hơn nữa còn tản mát ra cường đại như thế khủng bố uy áp cơ hồ tại trong nháy mắt nam tử cao lớn cùng kỳ trang nữ tử liền có thể xác định đây là một kiện pháp bảo cực phẩm mà lại là uy lực mạnh nhất cái chủng loại kia tính được là nhất thượng đẳng pháp bảo cực phẩm về phần phỏng chế thông huyền linh bảo hai người bọn họ chưa bao giờ thấy qua tự nhiên là không cách nào phán đoán trên thực tế đây là thần toán tử bản mệnh pháp bảo mà lại là một kiện phỏng chế thông huyền linh bảo thần toán tử năm đó chính là nương tựa theo cái này phỏng chế linh bảo cùng đỉnh cấp phật bói toán mới lấy may mắn đào thoát đại giáo tôn đuổi bắt chạy trốn tới hắc uyên lưu phải một mạng tại cái này dị giới tha hương bởi vì lo lắng gây nên thất giả giới tu sĩ ngấp nghé cho tới nay thần toán tử đều chưa từng đem cái này pháp bảo cường hãn tế ra tới nhưng là dưới mắt hắn lại không lo được nhiều như vậy hai người này tu vi mặc dù không tính quá cao lại có được âm ma ngẫu dạng này chuyên môn khắc chế thần hồn chi lực tạo vật vội vàng không kịp chuẩn bị dưới thần toán tử đều bọn hắn đạo nhi lại không tế ra mạnh nhất pháp bảo làm không tốt liền muốn ở chỗ này lật thuyền trong mương lại nói chỉ muốn tiêu diệt hai người này xông ra đạo này sơn cốc bên ngoài mấy vạn dặm chính là phổ cắt hải hạp vượt qua phổ cắt hải hạp liền có thể đến lôi linh đảo cùng âu dương minh nguyệt tiêu phàm hai người tụ hợp sư muội cẩn thận sau một khắc nam tử cao lớn liền nhìn ra viên kia to lớn tiền tài là hướng về phía vợ hắn đi. Âm ma ngẫu là khống chế tại trong tay nàng, nàng tự nhiên cũng liền trở thành mục tiêu công kích chủ yếu. Nam tử cao lớn dưới chân khẽ động, liền muốn hướng thê tử bên kia dựa vào, vợ chồng hai người cùng một chỗ chống cự cái này khủng bố đến cực điểm pháp bảo. Chỉ tiếc, thần toán tử sao chịu cho hắn cơ hội như vậy. Nhưng vào lúc này, nam tử cao lớn đã cảm ứng được khác một cỗ cường đại mùi huyết tinh, bỗng nhiên đến đỉnh đầu của mình. Dưới sự kinh hãi, vội vã ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một viên màu đen ấn tỉ, mấy trượng lớn nhỏ, đen thùi lùi treo trên mình không. Xoay chậm chậm, toàn thân đều tản mát ra tả ác chi cực mùi huyết tinh. Chính là thổ ma ngẫu bản thân luyện hóa sau bá long tỉ. Cái này bá long tỉ bản thân mặc dù bất quá là kiện phỏng chế pháp bảo cực phẩm, nhưng ở thiên tuyệt đạo nhân nhiều năm rèn luyện phía dưới, tại tắc vuông trong biển chấn sát động vật biển vô số. Cũng chấn sát qua không ít nhân loại tu sĩ, sớm đã dính đầy máu tươi. Uy năng chi lớn, không đang tìm thường pháp bảo cực phẩm phía dưới. Lấy thổ ma ngẫu đại lực, vào đầu chân áp mà xuống, nam tử cao lớn dưới chân rốt cuộc di động không được mảy may. Chỉ có thể ngưng thần tĩnh khí, toàn lực ứng đối. Bên kia toa, to lớn tiền tài nháy mắt liền tới kỳ trang nữ tử đỉnh đầu, khí thức càng thêm khủng bố. Kỳ trang nữ tử quá sợ hãi, không lo được lại thôi động âm ma ngẫu tấn công địch, chu cái miệng nhỏ, phun ra một kiện nho nhỏ huyết sắc tấm thuẫn, đón gió căng phồng lên, trong nháy mắt hóa thành vài thước lớn nhỏ, huyết quang mịt mờ, liền muốn trổ hết tài năng, hộ phải tự mình chu toàn. Lúc này, chỉ thấy đỉnh đầu tiền tài bỗng nhiên quang hoa đại phóng, nháy mắt hóa thành vô số lớn bằng ngón cái tiểu nhân tiểu tiền, nhao nhao hướng kỳ trang nữ tử chút xuống, như là dưới một trận tiền mưa, trong chốc lát liền đem kỳ trang nữ tử thân hình hoàn toàn bao phủ. Sư muội nam tử cao lớn một bên liều mạng chống cự lấy bá long tỷ, một bên kêu to lên. Hắn nhưng là rất rõ ràng, sư muội tu vi so với mình thấp một cảnh giới, chân thực sức chiến đấu càng là thấp một cảnh giới cũng không chỉ. Linh quan môn linh tu, hơn phần nửa sức chiến đấu đến từ từ tự luyện chế cùng trưởng khống ma ngẫu, nếu như là đơn đả độc đấu, bình thường không phải môn phái khác cùng giai tu sĩ đối thủ. Kỳ trang nữ tử tại luyện chế ma ngẫu bên trên thiên phú phi phàm, tu chân thiên phú lại chỉ bình thường, tu luyện vốn là loại kiêu uy lực cực kém, lại hết sức dễ dàng tiến giai công pháp. Vì nhanh chóng sách cảnh giới cao, để luyện chế ra uy lực càng lớn ma ngẫu. Huống chi, nàng vừa rồi liên tiếp ba lần cưỡng ép thôi động âm ma ngẫu chân nguyên tổn hao nhiều dưới mắt lại bị một kiện uy lực lớn đến không hề tầm thường pháp bảo cực phẩm vây quanh tự nhiên là giữ nhiều lành ít nam tử cao lớn còn chưa kịp cứu viện liền chỉ nghe khôn cùng tiền trong mưa truyền đến kỳ trang nữ tử tiếng kêu thảm thiết mà lại chỉ gọi nửa tiếng liền lại im bặt mà dừng sư muội nam tử cao lớn kinh hãi trong nháy mắt này hắn đã không cảm ứng được kỳ trang nữ tử khí tức mặc dù biết rõ lần này là giữ nhiều lành ít, cũng rốt cuộc không nghĩ tới, kỳ trang nữ tử vậy mà vẫn lạc phải nhanh như vậy, để hắn ngay cả nửa điểm cứu viện cơ hội đều không có. Ngay sau đó, đầy trời tiền mưa vừa thu lại, một lần nữa hóa thành một viên kim quang lóng lánh cự hình tiền tài, chỉ thấy nguyên mà trở nên sạch sẽ, kỳ trang nữ tử sớm đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, chẳng những hài cốt không còn, thậm chí ngay cả nguyên anh đều không có trốn tới một tia nửa sợi, bị diệt sát phải cực kỳ sạch sẽ triệt đề nửa điểm vết tích đều chưa từng lưu lại. Thổ bóng người màu vàng lóe lên, thổ ma ngẫu một lần nữa tại mấy trượng bên ngoài ngưng tụ thành hình, kỳ trang nữ tử đã từng tay cầm cái kia cũ nát đồng linh, đã giữ tại thổ ma ngẫu thô giáp lớn trong tay. Cứ việc ma ngẫu trên mặt vẫn như cũ là loại kia cứng nhắc hờ hững chi sắc, theo nó huyết hồng trong hai mắt, cũng có thể nhìn ra thần toán tử ứng linh chạch đắc ý. Không có 18 cỗ âm ma ngẫu uy hiếp, nam tử cao lớn chỉ là một tên nguyên anh trung kỳ linh tu, căn bản liền không để tại thần toán tử trong mắt cầu tạc trong lúc nhất thời nam tử cao lớn vừa sợ vừa giận lại cũng không lo được cao nhân thận trọng sắc mặt dữ tợn chửi ầm lên tiểu tử hiện tại đến phiên ngươi ứng linh chạy cười lạnh một tiếng thổ ma ngẫu tay trái hướng lên một chỉ một đạo hùng hậu pháp quyết bắn thẳng đến nhập cực đại tiền tài bên trong nguyên vốn đã đứng im bất động tiền tài lại xoay chậm chậm bay đến nam tử cao lớn đỉnh đầu càng chuyển càng nhanh nam tử cao lớn run lên trong lòng không lo được đau lòng thê tử vẫn lạc càng không lo được lại mắng ứng linh trạch cắn răng một cái ống tay áo lắc một cái một đạo xanh minh mang thủy tiễn bắn ra đảo mắt hóa thành một đầu thân cao hai trượng cự hình nước ma ngỗ ào ào tiếng nước chảy chấn người màng nhĩ đầu này cự hình nước ma ngỗ khí tức thập phần cường đại mặc dù chưa đạt tới nguyên anh kỳ cảnh giới cũng đã siêu việt tuyệt đại bộ phân kim đan kỳ tu sĩ tiêu chuẩn tựa hồ ngay tại từ kim đan kỳ hướng nguyên anh kỳ tiến hóa bên trong đây là nam tử cao lớn tốn hao vô số tâm huyết mới luyện chế thành nước ma ngẫu còn kém một bước cuối cùng mới có thể hoàn toàn bước vào nguyên anh kỳ cảnh giới. Một khi luyện chế hoàn thành, tự nhiên có thể trở thành nam tử cao lớn mạnh nhất giúp đỡ. Chỉ là kém bước cuối cùng này, cho nên vừa rồi vẫn luôn chưa từng phóng suốt đối địch. Bây giờ mắt thấy chuyện gấp, lại không liều mạng, khó giữ được tính mạng, tự nhiên cũng liền không lo được của mình mình quý, chỉ có thể đem đầu này nước ma ngẫu phóng suất liều mạng một lần. Bất quá nam tử cao lớn đầu não vẫn như cũ 10 điểm thanh tỉnh, thấy đối mặt ứng linh trạch pháp bảo cực phẩm, dù coi như tăng thêm đầu này chưa luyện chế hoàn thành nửa nguyên anh kỳ nước ma ngẫu, cũng vẫn không thể nào là đối thủ. Vì vậy hắn ép căn bản không hề trong lòng còn có may mắn, nước ma ngẫu vừa vừa hiện thân mà ra, khí tức trên thân liền lập tức tăng vọt, nháy mắt liền xông phá nguyên anh kỳ bình cảnh, toàn thân trên dưới đều tản mát ra nguyên anh kỳ khí tức cường đại. Hắc hắc, lúc này Liều Mạng đã trễ, ứng linh trạch lại cười lạnh, nguyên bản còn chưa hoàn toàn luyện chế mà thành nước ma ngẫu. Không có khả năng tại ngắn như vậy thời gian bên trong liền hoàn thành đột phá, bước vào nguyên anh kỳ, Sở Dĩ nháy mắt liền phát sinh dạng này biến hóa kinh người, không hề nghi ngờ là muốn tự bạo. Nam tử cao lớn cũng coi là tâm ngoan thủ lạt hạng người, vô cùng có quyết đoán, mắt gặp tình hình nguy cấp, lập tức liền liều lĩnh, để đầu này chân quý nhất nước ma ngấu tự bạo, đến cầu phải tự mình một chút hy vọng sống. Núi xanh còn đó lo gì thiếu củi đun, chỉ tiếc, Ứng Linh Trạch đã tế ra bản mệnh pháp bảo liền sớm đã không nhìn nam tử cao lớn hết thảy liều mạng thủ đoạn. Tại nước ma ngẫu sắp tự bạo trước đó, cực đại tiền tài kim quang đại phóng, vô số tiền mưa chiếu nghiêng xuống, nháy mắt liền đem nam tử cao lớn cùng cố kia nước ma ngẫu bao phủ trong đó. Một cỗ khí tức cực kỳ kinh khủng, bỗng nhiên tại tiền trong mưa bộc phát ra. Cố kia nước ma ngẫu rốt cục tự bạo, cơ hồ là cùng lúc đó, truyền đến nam tử cao lớn một tiếng kinh thiên động địa cuồng hống. Ứng linh chạch nhẹ nhàng cười một tiếng, nâng tay khẽ vẫy, đầy trời tiền mưa bỗng nhiên vừa thu lại, cực đại tiền tài một lần nữa hiển hiện ra, lượn vòng lấy trở lại trong tay của hắn. Lại nhìn bên kia toa, cự hình nước ma ngẫu cùng nam tử cao lớn đều không thấy bóng dáng, chỉ còn lại có một đống huyết nhục mảnh vụn cùng đầy đất nước động. Lần này, nam tử cao lớn lại không phải chết tại ứng linh trạch pháp bảo phía dưới, mà là bị mình nước ma ngấu tự bạo chi lực nổ phấn thân toái cốt. Ứng linh trạch tế ra tiền tài pháp bảo, nguyên vốn cũng không phải là vì giết hắn, chỉ là giam cầm hắn hành động, để hắn không thể kịp thời né tránh nước ma ngẫu tự bạo thế nhưng là không khác biệt bao trùm sát thương nam tử cao lớn mặc dù tình thế cấp bách liều mạng lại rốt cục không có có thể kịp thời bỏ chạy chỉ có thể tự ăn quả đắng dựa vào như thế điểm tu vi liền dám có ý đồ với ta quả nhiên là tự tìm đường chết nhìn qua kia đầy đất thịt nát cùng nước động ứng linh trạch lạnh cười nói đáp bạn nói đến lại đối cũng không có siêu sư đệ cái này không biết tự lượng sức mình thói hư tật xấu luôn luôn đổi không được nhiều năm như vậy, vẫn luôn tại số xung khắc cùng sai lầm, vô luận ta dạy thế nào đạo hắn, chính là chết cũng không hối cải, chật chật. Ứng linh trạch vừa thu lại tiền tài cùng bá long tỷ, liền muốn rời khỏi nơi đây, một cái thanh âm êm ái chợt vang lên, mang theo nhẹ nhàng tiếng cười. Rất âm nhu giọng nam, thổ ma ngẫu huyết hồng ánh mắt, lập tức trở nên âm trầm vô so, bỗng nhiên hướng bên trái đằng trước quét tới. Chỉ thấy bên kia trên vách núi, một bóng người chậm rãi nổi lên, toàn thân áo trắng bạch bào, dù coi như như muốn bồn bạo trong mưa, cũng là giọt mưa không dính, tay áo tung bay, một bộ tiên phong đạo cốt phái đoàn, nhìn về phía Ứng Linh Trạch, khóe miệng hiện ra một tia nụ cười thản nhiên, tựa hồ tâm tình có chút vui vẻ. Nói đến, tên này bạch bào nam tử cũng là thần toán tử Ứng Linh Trạch quen biết đã lâu. Chính là Linh Quan môn môn chủ, danh xưng đại linh quan nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ. "Là ngươi?" Ứng Linh Trạch lạnh lùng nói, "Không phải đạo hữu coi là còn sẽ là ai chứ?" bạch bào đại linh quan khẽ cười nói ngữ khí càng thêm vui vẻ đối sư đệ sư muội song song chết thảm không có chút nào áy náy đau lòng chi ý chỉ là gắt gao tiếp cận thổ ma ngẫu mảy may cũng không che giấu trong mắt mình tham lam nói thực ra đạo hiếu chạy đủ chậm cái này thật là có nhục đạo hiếu đại tu sĩ thân phận đại linh quan cười hì hì vốn là hắn tại một đường đuổi theo ứng linh trạch hiện tại lại đuổi tới ứng linh trạch đằng trước thậm chí đuổi tại sư đệ sư muội đằng trước trước một bước ở đây mai phục sau đó thở ơ lạnh nhạt, tọa sơn quan hổ đấu, một mực cùng sư đệ sư muội bị ứng linh trạch triệt để diệt sát, mới không chút hoang mang hiện thân mà ra. Người này tâm cơ chi thâm trầm, có thể thấy được chút ít. Ứng linh trạch cười lạnh một tiếng, nói, ngươi trên đường đi không ngừng để người quấy rối ngăn chặn ta, mình lại một hơi không ngừng, chạy đến nơi đây đến bố trí mai phục, bây giờ lại nói loại này ngồi châm chọc. Nói thực ra, các hạ phẩm đức, coi là thật rất có vấn đề. Thân là linh quan môn nhất môn chi chủ, các hạ như thế đức hạnh linh quan môn ngày khác tiền cảnh, có thể nghĩ đại linh quan cười ha ha một tiếng, nói, linh quan môn ngày khác tiền cảnh như thế nào, cũng không cực khổ đạo hữu hao tâm tổn trí. Đạo hữu hay là vì chính mình nhiều thao nhọc lòng đi. Nói như vậy, ngươi là ăn chắc ta rồi, ứng linh trạch thanh âm nghiêm túc, đại linh quan cười nói, đã hóc mỗi ngày đêm không ngừng chạy tới nơi này, thật vất vả ngăn chặn đáp bạn, như không có có mấy phần chắc chắn, chẳng phải là muốn làm trò cười a à. Nghe cái này nhẹ nhõm tự tại ngữ khí, đâu chỉ là mấy phần tự tin mà thôi, quả thực chính là nắm chắc 10 phần. Tựa hồ thổ ma ngẫu đã biến thành vật trong túi của hắn. Đã như vậy, vừa rồi ngươi vì sao không hiện thân, cùng ngươi sư đệ sư muội liên thủ, không phải muốn chờ tới bây giờ. Đối sư đệ của ngươi sư muội, chẳng lẽ ngươi đúng như này thống hận? Đại linh quan vừa cười vừa nói, thống hận ngược lại là chưa nói tới, chỉ bất quá siêu sư đệ thời thời khắc khắc đều tại ngấp nghé ta vị trí này chờ lấy ta một mệnh ô hô, hắn tốt chiếm đoạt đại linh quan chi vị, điểm này, để trong lòng ta có chút không lớn dễ chịu. Đương nhiên, cần gấp nhất chính là, cái này 18 cô âm ma ngẫu là cái đôi này hao phí vô số tâm huyết tế luyện ra, hai người bọn họ bất tử. Ta muốn điều khiển những này âm ma ngẫu, cũng không phải là như vậy thuận buồm xuôi gió. Ta cũng không muốn cầm xuống đạo hữu về sau, còn muốn đồng môn bất hòa, lại giết một trận kia tốn nhiều kinh, đúng hay không? Đại linh quan dù bận vẫn ung dung hỏi ngược lại trên mặt ý cười càng đậm, ứng linh chạy ánh mắt biến đổi, bỗng nhiên duỗi ra đại thủ, một tay lấy trong tay đồng linh bóp thành một cái đồng bánh, hình thù kỳ quái. Cũng không còn nguyên hình, miệng bên trong cười lạnh liên tục, đại linh quan chỉ là lắc đầu, vừa cười vừa nói, vô dụng. Đáp bạn, người không phải vô linh truyền nhân, người sẽ không biết, khống chế âm ma ngẫu pháp bảo, không chỉ một kiện. Chỉ phải hiểu được âm ma ngẫu nguyên lý luyện chế, tại ta mà nói, bất kỳ cái gì vật phẩm, đều có thể khống chế những này âm ma ngẫu nói, cổ tay khẽ đảo, một cái đồng dạng lớn nhỏ đồng linh nổi lên, giữ tại trong tay của hắn. Cái này đồng linh, nhìn qua cùng ứng linh trạch vừa mới hủy đi cái kia đồng linh không kém bao nhiêu, duy nhất khác biệt, ngay tại ở đại linh quan đồng linh muốn mới tinh một chút, không giống kỳ trang nữ tử đồng linh như vậy rách nát. Đại linh quan lập tức nhẹ nhàng lay động đồng linh, lơ lửng tại 18 âm ma ngẫu đỉnh đầu tiểu đồng linh cũng hơi rung nhẹ, phát ra thanh thúy đinh linh linh thanh âm, Ứng Linh Trạch chỉ cảm thấy đầu não một chóng, nguyên thần phảng phất nhận một loại nào đó thương tích, không tự chủ được sinh ra vẻ sợ hãi. Đối ứng Linh Trạch đến nói, cái này thật đúng là trước nay chưa từng có tình hình. Thân là bác địa thần toán, hắn cho tới bây giờ đều chưa từng e ngại qua ai. Dù coi như là năm đó đắc tội nguyên linh giáo đại giáo tôn, ứng Linh Trạch trong lòng hừng hực giấy lên, cũng chỉ là đấu trí, không phải e ngại. Trước mắt cái này vì linh quan môn trưởng giáo, mặc dù cũng là nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ, như thế nào lại để hắn trong lòng sinh ra sợ hãi. Mặc dù linh quan môn cùng nguyên linh giáo đồng dạng, đều là vu linh một mạch truyền thừa, nhưng rất rõ ràng, nguyên linh giáo quy mô, ở xa linh quan môn phía trên. Bất quá cái này cái gọi là âm ma ngẫu, chuyên môn khắc chế thần hồn chi lực, lại có thể là linh quan môn một mình sáng tạo, có lẽ cái khác vu linh truyền thừa cũng có dạng này khiếu môn, lại tại linh quan môn bị đặc biệt phát dương quang đại. Đáp bạn, người bản mệnh nguyên thần, lại có hậu kỳ cảnh giới, điểm này, ngược lại để tại hạ không tưởng được. Bất quá cái kia cũng không có gì, nếu như là nhục thể của ngươi bản tôn ở đây, âm ma ngẫu có lẽ còn bất đắc dĩ ngươi gì, bây giờ bất quá là tạm thời sống nhờ tại thổ ma ngẫu thể nội, kia là vô luận như thế nào đều ngăn cản không nổi. Ta khuyên đạo hữu hay là không muốn làm vô vị kháng cự, lập tức rời đi cho thỏa đáng. Đạo hữu chắc hẳn cũng biết, tại hạ mục tiêu chỉ là ngươi cỗ này thể xác. Chỉ muốn đạo hữu nguyện ý, tại hạ có thể cam đoan, tuyệt không thương tổn tới đạo hữu nguyên thần, mặc ngươi rời đi. Như thế nào, đại linh quan trên mặt ý cười càng đậm, trong giọng nói cũng tràn ngập dụ hoặc chi ý. Ứng linh trạch liền cười, có phải hay không các ngươi linh quan môn người, đầu óc đều đặc biệt không dùng được. Một lời chưa tất, kim quang lấp lẽ, viên kia to lớn tiền tài lại lại nổi lên, tại không trung xoay tròn cấp tốc, qua trong giây lát vô số mảnh tiểu nhân tiền tài chút xuống, hướng bốn phía âm ma ngẫu cản quét mà đi. Đại linh quan chỉ là nhàn nhạt nhìn xem hắn, lại cũng không xuất thủ ngăn cản, thần sắc trên mặt cực kỳ chắc chắn. Tiền mưa những nơi đi qua, âm ma ngẫu không có chút nào kháng cự chi lực, lên tiếng trả lời mà nát, hóa thành một cỗ hắc vụ, tiêu tán thành vô hình. Ngay cả cùng chúng nó đỉnh đầu treo lấy tiểu đồng linh, đều giống nhau bị xoắn đến vỡ nát. Nhưng ngay sau đó, ứng linh trạch liền mở to hai mắt nhìn. Chỉ thấy tiền mưa càn quét mà qua về sau, kia một cỗ hắc vụ liền là một lần nữa ngưng tụ thành hình, biến thành từng cỗ âm ma ngẫu, hai tay nâng ngực đứng ở nơi đó, tướng mạo dữ tợn, thậm chí ngay cả đỉnh đầu tiểu đồng linh, đều lần nữa nổi lên. Vô dụng, đáp bạn đại linh quan lại ung dung mở miệng. Những này âm ma ngấu cũng không phải là lấy phổ thông chất liệu luyện thành, mà là thu thập cửu âm chi địa vô tận âm độc oán khí, trải qua 77490 ngày mới rốt cục luyện chế hoàn thành. Cho nên, bọn chúng là chân chính bất tử thân, người đã nhập thân vào ma ngấu thể nội, từ cũng hẳn phải biết những này ma ngấu đặc điểm. Cần gì phải uổng phí công phu, đạo hữu thật nghĩ giết ra khỏi trùng vây, chỉ có một cái biện pháp, đó chính là trực tiếp giết ta. Cứ như vậy, âm ma ngẫu không người trưởng khống, cũng liền không có gì đáng sợ ứng linh trạch hừ lạnh một tiếng, hai mắt có chút híp mắt khâu lại. Đại linh quan nhìn từ trên xuống dưới thổ ma ngẫu, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ yêu thích, tán thưởng không thôi, chật chật, thật là đại thủ bút. Vì cho tới bây giờ đều chưa từng thấy qua, một bộ ma ngẫu trên thân. Sử dụng nhiều như vậy cực phẩm vật liệu, đáp bạn, người có thể hay không nói cho ta, cỗ này ma ngẫu nơi nào đến. Ứng linh trạch hung dữ nhìn chừng hắn một cái, đại linh quan cũng không coi là ngang ngược, chỉ tiếp tục nhìn chằm chằm thổ ma ngẫu nhìn cái không được, nói, cái này thổ ma ngẫu nguyên chủ nhân, quả nhiên là tài đại khí thô, chỉ là cũng không thật sự tinh thông ma ngẫu phương pháp luyện chế. Nhiều như vậy chân quý cực phẩm vật liệu, hoàn toàn có thể luyện ra một bộ nguyên anh hậu kỳ ma ngẫu. Đáng tiếc, luyện chế không đúng phương pháp, cái này mới miễn cưỡng đạt tới trung kỳ cảnh giới mà thôi. Đáng tiếc đáng tiếc, vừa nói vừa lắc đầu liên tục, ứng linh trạch giờ mới hiểu được tới, vì sao vị này đại linh quan sẽ chết chết đuổi bắt hắn, không đạt mục đích quyết không bỏ qua. Nguyên lai chân chính hấp dẫn đại linh quan, không chỉ là một bộ nguyên anh trung kỳ ma ngẫu, mà là cỗ này ma ngẫu ẩn chứa to lớn tiềm lực. Nguyên anh trung kỳ thổ ma ngẫu cùng nguyên anh hậu kỳ thổ ma ngẫu, tuyệt đối là hai cái hoàn toàn khái niệm khác nhau. Tu sĩ tầm thường, có một bộ nguyên anh hậu kỳ thổ ma ngẫu bằng thân. Tu chân giới dù lớn, cũng tận có thể đi được dù coi như là đại linh quan dạng này bản thân liền là hậu kỳ đại tu sĩ cao thủ cũng sẽ thế lực tăng vọt đáp bạn ta đổi chủ ý ta sẽ không lại thả ngươi đi cỗ này ma ngẫu muốn chân chính thăng cấp làm hậu kỳ cảnh giới chỉ có những cái kia chân quý vật liệu là không đủ còn cần một cái đồng dạng cường đại tinh hồn ta nhìn đạo hữu nguyên thần cũng rất không tệ là tốt nhất tinh hồn đem đạo hữu nguyên thần cùng cỗ này ma ngẫu kết hợp với nhau đây mới thực sự là vô địch hậu kỳ ma ngẫu hắc hắc thật sao vậy phải xem ngươi có hay không loại này bản sự ứng linh trạch lạnh lùng nói đại linh quan nhẹ nhàng lắc đầu ôn nhu nói đáp bạn ngươi liền không dùng miệng cứng rắn chắc hẳn đạo hiếu mình cũng tâm lý nắm chắc tại hạ cũng không có nói ngoa khi dễ đã đạo hiếu bị âm ma ngẫu vây quanh trong đó còn muốn đi rơi kia là không thể nào ứng linh trạch hừ lạnh nói coi như đi không nổi lão tử cũng sẽ không để ngươi đạt được ngươi cho rằng lão tử không thể hủy đi cỗ này thổ ma ngẫu a à sẽ để cho ngươi nhặt cái có sẵn tiện nghi. Đại linh quan lắc đầu liên tục, khắp khuôn mặt là thương xót chi sắc, tựa hồ ứng linh trạch lời này, là thật sai lầm lớn, đặc biệt lớn. Đáp bạn, ngươi sai, ngươi không có chút nào hiểu ma ngẫu, lấy ngươi tình hình bây giờ, coi như pháp bảo của ngươi lại sắc bén, cũng là tuyệt đối hủy không được cỗ này ma ngẫu. Ma ngẫu nếu là dễ dàng như vậy bị phá hủy, cái này thất dạ giới nơi nào còn có chúng ta linh quan môn nơi sống yên ổn. Ứng linh trạch miệng thảo luận phải kiên cường, một trái tim đều sớm đã chìm xuống dưới. Đến trước mắt vì đó, đại linh quan tựa hồ cũng không có thôi động âm ma ngẫu đối với hắn một lần phát động chính thức công kích. Nhưng kia âm ma ngẫu uy lực, lại sớm đã tràn ngập ra, đâu đâu cũng có. Hắn tại 18 cỗ âm ma ngẫu trong vòng vây đợi đến càng lâu, thụ âm ma ngẫu ảnh hưởng liền càng sâu. Hiện tại, ứng linh trạch không nhưng cảm giác phải thần hồn của mình dần dần trở nên chỉ độn chết lặng, trọng yếu nhất chính là, hắn phát phát hiện mình cùng thổ ma ngẫu ở giữa liên hệ, đang trở nên càng ngày càng xa lánh. Lúc trước vì để cho hắn có thể thuận lợi khống chế thổ ma ngẫu, tiêu phàm cho phép hắn đối thổ ma ngẫu hơi thêm tế luyện, đem thần hồn của hắn ấn ký cùng thâm tàng thổ ma ngẫu thể nội hai hồn năm phách in lồng hình cùng một chỗ. Đương nhiên, làm như thế điều kiện tiên quyết là thần hồn của hắn ấn ký nhất định phải đồng thời bị tiêu phàm thần hồn ấn ký khắc họa, dạng này mới có thể bảo chứng, thổ ma ngẫu cuối cùng quyền khống chế, thủy chung là tại tiêu phàm trên tay, ứng linh trạch không thể thần không biết quỷ không hay đem thổ ma ngẫu cướp đi. Dưới mắt, ứng linh trạch có thể cảm nhận được rõ ràng, hắn in lồng hình tại thổ ma ngẫu hai hồn năm phách phía trên thần hồn ấn ký, đang bị một chút xíu bóc ra. Mặc dù hắn bây giờ còn có thể khống chế thổ ma ngẫu, cũng đã không có thể điều động thổ ma ngẫu thể nội 100% linh lực. Mà lại, loại này bóc ra vẫn còn tiếp tục phát sinh, thời gian mỗi chuyển rời một khắc, hắn đối thổ ma ngẫu khống chế liền yếu hơn một phân. Tình hình ngay tại cấp tốc chuyển biến xấu. Thần toán tử quyết định thật nhanh, nhấc lên pháp lực, số đạo pháp quyết ngay cả điểm đánh ra, đỉnh đầu tiền tài xoay tròn cấp tốc, hướng đại linh quan bay đi. Tật, ứng linh chạch một tiếng quát lớn, chỉ thấy kim sáng lóng lánh, tiền tài liền muốn huyễn hóa ra vô số tiền mưa. Lúc này, đại linh quan khóe miệng hiện lên một tia nhàn nhạt mỉa mai ý cười, ống tay áo nhẹ nhàng lắc một cái, đã thấy đầy trời kim quang bỗng nhiên tối sầm lại, một mảnh màu nâu đen huyết quang bộc phát ra, mùi máu tanh sông vào mũi, một đoàn màu nâu đen đám mây vào đầu hướng cực đại tiền tài bao phủ xuống ứng linh trạch ánh mắt biến đổi lập tức nâng tay khẽ vẫy liền muốn đem tiền tài thu hồi lại hắn nhìn ra được mảnh này màu nâu đen huyết phân lai lịch bất phàm uy lực không thể coi thường mà lại tựa hồ chuyên ô các loại bảo vật máu đạo công pháp cùng máu đạo pháp bảo không ít đều có cùng loại công năng chỉ tiếc đã trễ kia phiến huyết phân phảng phất có linh tính gặp một lần tiền tài muốn chạy bỗng nhiên tăng thêm tốc độ bỗng nhiên đem tiền tài bao khỏa trong đó ứng linh trạch chỉ cảm thấy tâm thần chấn động mình cùng cái này bản mệnh pháp bảo ở giữa liên hệ, vậy mà thoáng cái trở nên như có như không. Dù là ứng linh trạch thân là nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ, thành danh nhiều năm, trải qua vô số sóng to gió lớn, lúc này cũng giật nảy cả mình, một trái tim thẳng chìm xuống dưới. Một khi bản mệnh pháp bảo bị đoạt hoặc là bị máu đạo công pháp triệt để ô nhiễm, đối với hắn tổn thương, chính là chí mạng. Chí ít sẽ dẫn đến cảnh giới giảm lớn, thậm chí trực tiếp ngã ra nguyên anh hậu kỳ. Đại linh quan hắc hắc một tiếng cười khẽ, khóe miệng vẻ giữ tận dần dần dày, ống tay áo lắc một cái. Miệng lầm bẩm ứng linh trạch bên người cách đó không xa đồng hồ, đồng thời bốc lên mấy cái thổ nhọt, lập tức có bốn cái đầu phá đất mà lên, đều là không chút nào thu hút thổ hoàng sắc, thô giáp vô so. Thần sắc hờ hững, ứng linh trạch lập tức từ cái này bốn khỏa thổ hoàng sắc trên đầu cảm ứng được cùng thổ ma ngẫu giống nhau như đúc khí tức. Cái này vậy mà cũng là bốn cỗ thổ ma ngẫu, trong nháy mắt. Cái này bốn cỗ thổ ma ngẫu liền từ lòng đất hoàn toàn xông ra, thân cao hơn một trượng, từ trên cao nhìn xuống quan sát ứng linh trạch. Cái này bốn cỗ thổ ma ngẫu cứ việc chỉ có kim đan hậu kỳ cảnh giới đỉnh cao, còn kém một bước cuối cùng bước vào nguyên anh kỳ, lại so bình thường kim đan hậu kỳ ma ngẫu phải cường đại hơn nhiều, cũng quỷ dị được nhiều. Toàn thân trên dưới đều lộ ra một cỗ khí phách, ứng linh trạch phụ thân cỗ này thổ ma ngẫu, nếu như tại không có bước vào nguyên anh kỳ thời điểm, cùng cái này bốn cỗ thổ ma ngẫu bên trong bất luận cái gì một bộ giao thủ, kết quả khẳng định đều là bại hoàn toàn. Đi, đại linh quan miệng bên trong quát khẽ một tiếng, bốn cỗ thổ ma ngẫu đồng thời di chuyển nhanh chân, hướng ứng linh trạch ép tới. Ứng linh trạch trong mắt hung quang lóe lên, liền đợi liều mạng, chợt phát giác, mình cùng thổ ma ngẫu hai hồn năm phách chỉ thấy thần hồn liên hệ, đã bị triệt để chặt đứt. Hắn nguyên thần, đã chỉ huy không động này cỗ thể xác. Đối thần toán tử mà nói, đây mới thực sự là tận thế, lúc đầu lấy hắn thực tế tu vi, dù coi như đại linh quan cũng là nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ cảnh giới, coi là thật động thủ, đại linh quan tuyệt đối không phải thần toán tử đối thủ. Cùng là đại tu sĩ, cũng có mạnh yếu chi phân, nhưng mà hắn dưới mắt lại là ma ngẫu thân thể, lại cùng một tên tinh thông ma ngẫu luyện chế cùng khống chế chi đạo vu linh truyền nhân đối đầu, lại lâm vào đối phương đã sớm dự đoán bố trí tốt trong cạm bẫy, mạnh yếu chi thế, lập tức nghịch chuyển. Mà lại nghịch chuyển phải cực kỳ triệt đề, lúc này, coi như ứng linh trạch muốn nguyên thần xuất khiếu, rời đi thổ ma ngẫu bỏ chạy, cũng quá mạo hiểm tại âm ma ngỗ ảnh hưởng phía dưới hắn nguyên thần sớm đã không bằng lúc trước cường đại như vậy phải chăng có thể thuận lợi rời khỏi thực tại không có chút tự tin nào sau một khắc bốn cô kim đan hậu kỳ đỉnh phong thổ ma ngỗ liền phân biệt bắt lấy ứng linh trạch hai tay hai vai bốn cỗ lực lượng khổng lồ thấu thể mà vào nháy mắt liền đem ứng linh trạch chỗ gửi giao thổ ma ngỗ một mực bắt một không thể động đậy được ứng linh trạch hữu tâm muốn kháng cự làm sao cùng thổ ma ngỗ ở giữa liên hệ đã hoàn toàn chặt đứt thổ ma ngẫu không tiếp thu được bất luận cái gì chiến đấu chỉ lệch, tự nhiên là không nhúc nhích, mặc cho bốn cỗ xa so nó cảnh giới thấp hơn nhiều đồng loại khống chế lại, nửa điểm phản kháng đều không có. Mắt thấy đại thế đã mất, ứng linh trạch không khỏi thở dài một tiếng, liền muốn sử xuất lưỡng bại câu thương liều mạng thủ đoạn. Đây cũng là hắn sau cùng thủ đoạn, phải chăng có thể làm bị thương đại linh quan, hiện tại đã không cần suy nghĩ, chính là không cam tâm thúc thủ chịu trói mà thôi, đến cùng hiệu quả như thế nào, chỉ có có trời mới biết liền tại cái này quan trọng trước mắt phích lịch một tiếng vang vọng chỉ thấy chói mắt kim sắc lôi điện từ trên bầu trời thật dày mây xám ở giữa tuôn trào mà xuống đem nguyên bản trời âm u tế đều chiếu xạ phải cực kỳ sáng tỏ kim sắc lôi điện những nơi đi qua trí dương chi lực trùng trùng điệp điệp mưa rào tầm tã cơ hồ qua trong dây lát liền biến thành từng đoàn từng đoàn hơi nước bị bốc hơi phải không còn một mảnh hạo dương thần lôi ứng linh trạch thấy thế tự lẩm bẩm một tiếng không khỏi thở phào một hơi hoàn toàn trầm tĩnh lại không hề nghi ngờ, đây là Âu Dương Minh Nguyệt đến. Rõ ràng hắn cũng không có cảm ứng được Âu Dương Minh Nguyệt cùng tiêu phàm ấn ký liền tại phụ cận, bọn hắn lại sao sinh bỗng nhiên xuất hiện ở đây, dưới mắt tự nhiên cũng là không rảnh đi bận tâm đến những này. Chỉ ít giờ khắc này, hắn là triệt để buông lỏng, cái gì đều không đi nghĩ. Đối mặt bất thình lình biến hóa, đại linh quan cũng là trợn mắt hốc mồm, hoàn toàn chưa tỉnh hồn lại. Chờ hắn rốt cuộc tỉnh táo lại, muốn có chỗ ứng đối thời điểm, lại nơi nào còn kịp nhìn như mảnh khảnh kim sắc lôi điện, cấp tốc bổ tới, mỗi thời mỗi khắc đều đang không ngừng phồng lớn, đảo mắt liền biến thành thô hơn cánh tay lôi trụ, trùng điệp bổ vào đoàn kia bao khỏa ứng linh trạch bản mệnh pháp bảo màu nâu đen huyết vân phía trên. Cái này đoàn màu nâu đen huyết vân cố nhiên trải qua đại linh quan nhiều lần tế luyện, cũng là khó gặp máu đạo pháp bảo, bị Âu Dương Minh Nguyệt Hạo Dương thần lôi vào đầu đánh chúng, lại như thế nào đối kháng được. Tiếng sét đánh bên trong, màu nâu đen huyết vân bị kim sắc lôi điện xé thành mảnh nhỏ, mùi máu tanh tứ tán tràn ngập ra, kim sắc phích lịch lại quét qua, cỗ này nồng đậm mùi máu tanh cũng bị quét đến sạch sẽ, nửa điểm đều không thừa dưới. Đại linh quan trong khoảnh khắc liền mất đi cùng món bảo vật này tâm thần liên hệ, không khỏi miệng hơi mở, phun ra một ngụm lớn máu tươi tới. Hạo Dương Thần lôi chỉ một kích, liền hủy đi hắn một kiện trí bảo. Mặc dù Âu Dương Minh Nguyệt có đột nhiên tập kích chi ngại, trí Dương lôi điện sắc bén, vẫn như cũng khiến người khó có thể tưởng tượng. Chỉ bất quá lúc này đại linh quan căn bản không kịp nổi giận, kia to lớn tiền tài thoáng dẫy dụa thoát huyết phân ràng buộc, lập tức liền quang mang đại tác, kim quang bắn ra bốn phía. Vô số tiểu kim tiền trút xuống, hướng về hắn cuốn tới, mang theo nói không nên lời cuồng bạo chi ý. Đại linh quan lập tức dao động trong tay đồng linh, miệng lẩm bẩm muốn điều động 18 cô âm ma ngẫu lần nữa áp chế thần toán tử thần hồn chi lực, chợt cảm thấy một cỗ kinh hãi hàn ý, từ xương đuôi chỗ bay lên. Tựa hồ có cái nào đó có thể nháy mắt đưa hắn liều mạng quái thú, bỗng nhiên bị phóng xuất ra, thoáng qua liền đến hắn phụ cận. Thậm chí ngay cả vô tri vô biết, luyện chế thời điểm bị rút đi chỗ có tình cảm cùng linh trí âm ma ngẫu, cũng trong nháy mắt này biểu đạt ra sợ hãi đến cực điểm cảm giác. Lão oán linh, một đoàn lớn gần trượng mây xám, ở giữa bao vây lấy một cái đường kính vài thước trắng bệch xương điểm, hướng về 18 cô âm ma ngẫu tật nhào mà đi. Âm ma ngẫu cho người cảm giác, đã đầy đủ âm trầm đáng sợ, nhưng cùng oán linh so ra, lại hoàn toàn không tại một cái cấp bậc phía trên. Tại oán linh trước mặt, những này lấy cửu âm chi địa âm độc oán khí cùng tu sĩ tinh hồn hỗn hợp luyện chế mà thành âm ma ngẫu. Ép căn bản không hề mảy may kháng cự chi lực, cái gọi là thiên địch, nói chung chính là như thế. Đây là vật gì, đại linh quan giật nảy cả mình, quả thực khó có thể tin. Chỉ bất quá đại linh quan kinh ngạc, cũng vẻn vẹn chỉ là duy trì trong nháy mắt. Trong nháy mắt, hắn liền bị đầy trời tiền mưa hoàn toàn bao khỏa trong đó, kinh ngạc lập tức biến thành nổi giận cuồng hống. Lúc này, cái gì chấn định tự nhiên, cái gì vân đạm phong khinh, tự nhiên đều gặp quỷ đi. Không có đại linh quan khống chế âm ma ngỗ, càng là không chút nào phản kháng, ngơ ngác đứng ở nơi đó, bị oán linh biến thành mây xám quét sạch sành xanh. Nói thật, tiêu phàm cũng không đặc biệt nguyện ý tại Âu Dương Minh Nguyệt cùng thần toán tử trước mặt đem oán linh triệu hoán đi ra, nhưng oán linh yêu cầu của mình thực tế quá cường liệt, phảng phất động phải cái gì đặc biệt có thú sự vật, vô luận như thế nào cũng không nguyện ý đợi tại linh thú điểm bên trong. Trước đó, oán linh thậm chí nhấm nháp qua nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ nguyên thần tinh hồn, mặc dù hưng phấn, nhưng cũng còn chưa từng hưng phấn khó chịu đến trình độ như vậy. Cảm giác bên trên, những này âm ma ngẫu không chỉ là ăn ngon cùng mỹ vị đơn giản như vậy. Oán linh cố nhiên lợi hại vô so, chân chính tâm tính, lại mới chỉ là xuất sinh chưa lâu cái trẻ nhỏ thôi. Nguyên bản bị bốn cỗ đồng loại ma ngẫu giam cầm, không nhúc nhích thổ ma ngẫu, bỗng nhiên liền động ứng linh trạch như trước vẫn là không cảm ứng được mình lưu tại thổ ma ngẫu hai hồn năm phách phía trên thần hồn ấn ký không hề nghi ngờ là tiêu phàm tại trực tiếp điều khiển thổ ma ngẫu phanh 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 bốn tiếng nổ bốn cỗ kim đan hậu kỳ thổ ma ngẫu không có chút nào kháng cự chi lực bị tiêu phàm thổ ma ngẫu đánh chúng vỡ nát thực lực tuyệt đối tạo thành tuyệt đối nghiền ép trong khoảnh khắc bốn phía bụi mù tràn ngập thổ ma ngẫu như vậy lăn một vòng hóa thành một cỗ màu vàng gió lốc xoay tròn cấp tốc những nơi đi qua bốn cỗ đồng loại ma ngẫu biến thành bụi đất, bị càn quét trống không. Cái này bốn cỗ thổ ma ngẫu cùng nó cùng loại đồng nguyên, cắn nuốt không có chút nào chướng ngại, một hơi liền ăn phải sạch sẽ, nửa điểm đều không thừa hạ. Cho đến lúc này, ứng linh trạch mới lại bắt đầu một lần nữa cảm ứng được hắn lưu tại thổ ma ngẫu thể nội thần hồn ấn ký, tiêu phàm thần thức chủ động rời khỏi, lần nữa đem thổ ma ngẫu quyền khống chế, giao đến trên tay của hắn. Đa tạ, ứng linh trạch cười lớn liền ôm quyền, mở ra hai chân, hướng na bên cạnh chiến đoàn xải bước đi đi đại linh quan đã xa vào đến hắn bản mệnh pháp bảo trùng vây bên trong ứng linh trẻ cười ha ha tay trái bấm quyết miệng lẩm bẩm liền muốn đem chân nguyên pháp lực rót đi vào lại chỉ nghe ầm ầm nổ vang tiền tài bay loạn đầy trời tiền trong mưa đại linh quan toàn thân đẫm máu bắn ra không nói hai lời liền hướng sơn cốc bên ngoài kích xạ mà đi mặc dù hắn cho tới nay cũng còn không thấy được âu dương minh nguyệt cùng tiêu phàm thân ảnh lại hoàn toàn có thể cảm ứng được hai tên cường đại đến cực điểm địch nhân, đã gần trong gang tắc. Một người trong đó uy áp, càng tại thần toán tử ứng linh trạch phía trên, tựa hồ là một tên cực mạnh cùng giai đại tu sĩ. Lúc này không đi, chờ đến khi nào, nếu không, liền thật chỉ có thể khoanh tay chịu chết. Một tên cao lớn cự nhân, toàn thân giáp trụ nghiêm chỉnh, lẳng lặng đứng tại phía trước cách đó không xa. Tại đại linh quan trong ấn tượng, một khắc trước, cái chỗ kia hay là trống không, cũng chưa từng xuất hiện tên này cao tới hơn 10 trượng cự nhân, cho nên hắn thẳng đến nơi đó mà đi. Tùy theo trong nháy mắt, cự nhân liền bỗng nhiên xuất hiện, hoàn toàn ra ngoài ý định bên ngoài. Lúc này đại linh quan, khí tức chợt mạnh chợt yếu, thậm chí ngay cả miễn cưỡng duy trì hậu kỳ đại tu sĩ cảnh giới đều 10 điểm khó khăn. Nếu không phải ứng linh trạch pháp bảo khuyết thiếu cần thiết đến tiếp sau chân nguyên ủng hộ, đại linh quan giờ phút này phải chăng có thể hoàn chỉnh không hao tổn trốn tới, thật đúng là cái vấn đề. Dù sao kia là một kiện phỏng chế thông huyền linh bảo, mặc dù phỏng chế phải không là phi thường thành công, nhưng cũng có thể nói là loại này dưới cùng giao diện tốt nhất nhất bảo vật. Uy lực mạnh, dù coi như là hậu kỳ đại tu sĩ, cũng không thể ngạnh giang. Cự nhân bỗng nhiên xuất hiện tại phải qua trên đường, đại linh quan đầu tiên là giật mình, lập tức liền hạ quyết tâm, thẳng vượt qua. Từ cự trên thân người, đại linh quan chỉ cảm nhận được nguyên anh trung kỳ tu sĩ khí tức, cứ việc so đại đa số nguyên anh trung kỳ tu sĩ đều cường đại hơn nhiều, cuối cùng còn chưa từng đặt chân hậu kỳ cảnh giới lấy đại linh quan tình hình dưới mắt, mặc dù không có khả năng vừa ra tay liền chiến thắng, nhưng muốn thoát thân mà đi, ứng sẽ không phải quá khó. Sự thật chứng minh, đại linh quan phạm một sai lầm. Một cái rất sai lầm lớn, lớn đến chí mạng, đại linh quan tốc độ bay cực nhanh, nháy mắt liền tới cự nhân trước mặt, sớm khi nhìn đến cự nhân nháy mắt, đại linh quan liền không để ý tự thân nghiêm trọng thương thế, trong tay bấm quyết, điều động toàn thân chân nguyên pháp lực. Chỉ cùng đến gần trong chấp nhóm này, liền toàn lực bạo phát đi ra, nhất cử đem cự nhân đánh lui. Thế nhưng là, vô luận là ai, một khi tới gần đến tiêu phàm trước người hơn một trượng bên trong, quyền chủ động liền không khả năng lại thuộc về hắn. Ngay cả danh chấn giang hồ quỷ ảnh tử sông thành, đều không thể đào thoát điều xấu. Đại linh quan tinh thông vu linh chi thuật, chém giết gần người, lại cũng không người trong nghề. Chưa bộc phát, bỗng nhiên liền cảm ứng được một cỗ cường đại đến khiến người hít thở không thông lực lượng, vào đầu chấn áp mà hạ. Cái này cỗ lực lượng mạnh mẽ, vượt xa cự nhân bản thân có cảnh giới, dù coi như là đa số hậu kỳ đại tu sĩ. Cũng chưa chắc có thể thi triển đi ra, cái này vốn là thiên hạ vô song tuyệt kỹ. Long tượng nặng tay, theo cái này âm thanh giống giận trầm thấp, long tượng cự lực đã giáng lâm. Đại linh quan hồn phi phách tán chi dư, cũng đã không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể kiên trì, cao dơ hai tay. Liều mạng hướng lên nghênh kích đi lên, có lẽ còn có thể gánh một chút, chỉ cần có thể gánh một chút, liền còn có hy vọng chạy thoát rất nhiều tu sĩ vẫn lạc là bỗng nhiên tiến đến nhất là ngày bình thường như bức hống hống tu sĩ cấp cao vẫn luôn là cao cao tại thượng cho là mình không gì làm không được ai cũng không cần cái mạng nhỏ của ta cho nên khi tử vong nguy hiểm bỗng nhiên giáng lâm thời điểm bọn hắn thường thường không có chút nào tâm lý chuẩn bị thẳng đến vẫn lạc một khắc này mới biết được lần này là thật chống đỡ không nổi đi tỷ như đại linh quan hắn coi là dựa vào bản thân cũng không thế nào cường hoành nhục thân có thể gánh vác được long tượng nặng tay. Trên thực tế kia không có khả năng, ngay cả một chút đều gánh không được, phốc một tiếng vang nhỏ, mặc kệ đại linh quan như thế nào nghiến răng nghiến lợi, như thế nào dốc hết toàn lực, lại cái gì đều không thể thay đổi, nên phát sinh hay là đồng dạng sẽ phát sinh. Tại long tượng nặng tay cự lực chấn áp phía dưới, đại linh quan thân thể như là một đám bùn nhão đồng dạng vỡ vụn, bị ép thành một đống thịt muối. Lên tiếng cũng không kịp thốt một tiếng, kết quả như vậy hoàn toàn ở Âu Dương Minh Nguyệt trong dự liệu, ngay cả mí mắt đều không nháy mắt, lại làm cho lần thứ nhất kiến thức đến vô cực long tượng công cường đại uy lực thần toán tử ứng linh trạch sướng sở ngơ ngác một chút, hai mắt bỗng dưng co vào. Sớm biết cái này vô cực môn hậu bối không tầm thường, nhưng chưa từng nghĩ đến, hắn luyện thể thuật cường hoành đến trình độ như vậy, ngay cả hậu kỳ đại tu sĩ đều khó mà chống cự một kích chịu y. Bất quá, phu linh truyền nhân mạnh nhất vốn cũng không phải là thân thể, mà là nguyên thần. Đại linh quan nhục thân vẫn một, siêu một tiếng, một đạo cao mấy tấc nguyên anh từ tiêu phàm cự dưới tay bay nhanh mà ra, toàn thân lóng lánh nhạt hào quang màu xanh lục, tràn ngập oán độc gắt gao nhìn chằm chằm tiêu phàm một chút, liền muốn thi triển thuấn di chi thuật, hướng nơi xa chạy trốn. Vô thanh vô tức, oán linh trong ngực ôm cử âm bạch cốt điểm, từ cự nhân sau lưng nhô đầu ra, liếc đại linh quan đại thành nguyên anh một chút, be be kêu lên, cực kỳ hưng phấn. Oán linh tại thu lấy 18 âm ma ngẫu thời điểm, đại linh quan đã sớm bị ứng linh trạch pháp bảo bao phủ, vẫn chưa cảm ứng được oán linh khí tức khủng bố, lúc này là thật dọa đến hồn phi phách tán. Càng là vu linh truyền nhân, càng là có thể cảm ứng được oán linh đối nguyên anh tinh hồn loại hình trời sinh khắc chế chi lực. Đạo hữu tha mạng, hết thảy dễ thương lượng, mắt thấy vẫn lạc tại tức, thận trọng như đại linh quan, cũng không lo được nhất môn chi chủ ngạo khí, ai hô ra tiếng. Đáng tiếc oán linh căn bản không có ý định thương lượng với hắn cái gì. Mây sám ôm lấy xương điểm, nhào tới trước một cái, đại linh quan nguyên anh nháy mắt bị mây sám bao phủ. Kết quả sẽ không còn có bất kỳ huyền niệm gì. Sau một lát, mây sám tan hết, oán linh một lần nữa hóa vì một cái ba bốn tuổi tiểu niếp niếp, cười hì hì cùng tiêu phàm thân mật một phen, liền là ẩn vào linh thú điểm không thấy bóng dáng. Nguyên địa cái gì đều không có lưu lại, đó là cái gì, thần toán tử ứng linh trạch hỏi. Mặc dù đại linh quan đã diệt, hắn nhưng như cũ đứng xa xa, cũng không tới gần tiêu phàm, trong ánh mắt tất cả đều là đề phòng thần sắc, máy may cũng không có bởi vì tiêu phàm cùng âu dương minh nguyệt kịp thời đuổi tới viện thủ mà rất cảm thấy vui mừng tự nhiên càng không có nói lời cảm tạ lòng cảm kích thực tế oán linh xuất hiện khiến trong lòng của hắn vô cùng bất an nếu như hắn còn tại sử dụng nhục thân của mình kia cũng không có gì oán linh lợi hại hơn nữa cũng không có khả năng ngạnh sinh sinh đem hắn nguyên thần từ thân thể bên trong tách ra mà bây giờ tình hình của hắn lại như thế đặc thù nếu như tiêu phàm muốn đối phó hắn chỉ cần thả ra oán linh đến hắn cơ hồ hoàn toàn không có kháng cự chi lực tiêu phàm thế nhưng là có thổ ma ngỗ ưu tiên quyền khống chế duy nhất để ứng linh trẻ cảm thấy có chút an ủi là trước mắt tiêu phàm cũng không có bất kỳ cái gì muốn ra tay với hắn lý do chỉ cần hắn từ đầu đến cuối không để tiêu phàm có lý do như vậy vậy hắn chính là an toàn trời sinh quỷ linh tiêu phàm lời ít mà ý nhiều trả lời chắc chắn thần toán tử nghi vấn đối với hắn mà nói như là đã để oán linh tại âu dương minh nguyệt cùng thần toán tử trước mặt lộ mặt cũng không phải hoàn toàn không có chỗ tốt. Chỉ ít tại kiến thức đến oán linh uy lực về sau, tiêu phàm tin tưởng, tại sau này thời gian bên trong. Ứng linh trạch chắc chắn sẽ không trở thành địch nhân của hắn. Vậy mà là loại vật này, tiêu đạo hữu vận khí, không phải bình thường tốt, thần toán tử không khỏi than thở nói. Mặc dù không biết tiêu phàm vì sao đạt được cái này thiên sinh quỷ linh, nhưng vận khí đúng là tốt vô cùng. Tại thất dạ giới cái này ma tu quỷ vật hoành hành chỗ, có dạng này một trời sinh quỷ linh tùy thân làm bạn, hệ số an toàn lập tức tăng lên không ít. Tiêu phàm cười cười, cũng không nhiều thêm đưa bình, nâng tay khẽ vẫy, từ dưới đất một đống thịt muối bên trong, bay ra một viên màu xanh biết chữ vật vòng tay, tiêu phàm không chút khách khí, đem chữ vật vòng tay cầm tại trên tay. Cổ tay khẽ đảo, từ đó lấy ra một mảnh tạo hình cực kỳ cổ phác, điều khắc cực kỳ tinh xảo hoa văn ngọc bài. Hơi hơi đánh giá, liền dán tại trên chán, thần toán tử thấy thế, tự nhiên không nói thêm lời. Tiêu phàm xong nghi cao lại, cẩn thận đọc lấy ngọc bài bên trong nội dung, dần dần. Lông mày mau dương lên, lộ ra vừa mừng vừa sợ thần sắc. Trọn vẹn 30 phút sau quá khứ, tiêu phàm mới rốt cuộc buông xuống ngọc bài, mặt mũi tràn đầy vẻ do dự. Làm sao, tiêu đạo hữu có cái gì đặc biệt phát hiện a? À? Ngọc bài này bên trong ghi chép cái gì nội dung? Ứng linh trạch nhịn không được hỏi. Tiêu phàm mỉm cười, nói, đáp bạn, đây là linh quan môn truyền thừa công pháp. Cùng vị này đại linh quan về mặt tu luyện không ít tâm tư phải, nhất là ma ngẫu luyện chế, đại linh quan tựa hồ có chút sở trường. Từ cái này bên trên ghi lại nội dung đến xem, chúng ta trước kia luyện chế thổ ma ngẫu phương pháp, tựa hồ hơi có sai lầm, còn có đáng giá đổi tiến vào chỗ hắn nhưng là chính tai nghe đại linh quan nói qua, thổ ma ngẫu luyện chế không đúng phương pháp, nếu không, như thế nhiều tài liệu chân quý hợp lại cùng nhau, sớm nên luyện chế ra từng cỗ có nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ thực lực siêu cấp ma ngẫu ra. Điểm này, tiêu phàm tuyệt không nghi ngờ, tại luyện chế ma ngẫu phương diện này, tiêu phàm tự nhận, cùng chân chính vu linh truyền nhân kém đến quá xa. Cũng chính vì vậy, lúc này mới tại diệt sát đại linh quan về sau, ngay lập tức từ hắn chữ vật vòng tay bên trong tìm kiếm đến cái ngọc bài này đến chứng thực. Không sai, nếu như nhiều như vậy cực phẩm vật liệu cũng còn luyện không ra một bộ hậu kỳ ma ngẫu, ứng nào đó cũng thật không biết, còn có cái gì vật liệu có thể luyện chế ra đến đối đây, ứng linh trạch hào không phản đối, rất tán thành. Hắn nhưng là đem một viên cực phẩm thổ linh thạch đều tan đi vào. Cỗ này ma ngỗ nếu quả thật có thể lần nữa tiến dai đến hậu kỳ cảnh giới, với hắn mà nói, tự nhiên là đại hảo sự. Lại mặc kệ về sau sẽ như thế nào, chỉ ít tại tầm bảo quá trình bên trong, lực chiến đấu của hắn sẽ thẳng tắp lên cao. Cùng loại hôm nay dạng này sinh tử một đường tình hình, tất nhiên sẽ giảm mạnh. Âu Dương Minh Nguyệt nhìn ứng linh trạch một chút, chậm rãi nói, trước tiên tìm một nơi điều tức một cái đi vừa rồi một trận ác chiến, ứng linh trạch nguyên thần chi lực tiêu hao không ít, tất phải lập tức tính dưỡng điều trị hai vị như là đã đến lân cận, lại vì sao cố ý giấu diếm khí tức để ta không cảm ứng được? nghe Âu Dương Minh Nguyệt câu nói này, ứng linh trạch lập tức trong lòng có một cỗ khí không thế nào thuận, ngữ tức cũng không được quá khách khí. sớm biết các ngươi đã rời đi lôi linh đảo, đến bên này ta còn như vậy ba ba hướng phổ cắt hải hạp đuổi làm cái gì? thanh thản ổn định tìm một chỗ trốn tránh, chờ các ngươi đuổi tới tụ hợp, chẳng phải là tốt? hẳn là các ngươi thành tâm nghĩ nhìn chuyện cười của ta không thành. Âu Dương Minh Nguyệt lạnh nhạt nói, chúng ta tại lôi linh đảo bên kia, cũng gặp phải chút phiền phức, không muốn cùng người dây dưa, lúc này mới ẩn nấp mà đi. Bằng không mà nói, hiện tại chúng ta khả năng cũng còn vây ở phổ cắt hải hạp bên kia như thế cái rất tốt lý do. Lại nói, chúng ta không phải chủ động đến nơi đây tìm ngươi rồi sao? Quan trọng trước mắt, chúng ta cũng chưa thật đưa ngươi cùng không để ý, hay là xuất thủ giúp đỡ. Thần Toán Tử Khe khẽ hừ một tiếng cũng không biết hắn có phải là tin tưởng Âu Dương Minh Nguyệt nói lý do này, lại không nói gì nữa. Việc này, người ta đã nói như vậy, người cũng chỉ có thể như thế nghe. Chẳng lẽ còn thật có thể tra cái cha ra manh mối không thành? Lập tức ba người lân cận tại cách đó không xa tìm một chỗ linh khí miễn cưỡng coi như dư giả chỗ, tu kiến lâm thời động phủ, phân biệt ở đi vào. Nửa tháng sau, lâm thời động phủ, tiêu phàm cùng Âu Dương Minh Nguyệt một trái một phải, đối diện ngồi xếp bằng trong bọn hắn ở giữa, thổ ma ngẫu ở giữa đứng thẳng. Lúc này thổ ma ngẫu, cùng nửa tháng trước đó, lại có rõ ràng biến hóa, khí tức cực kỳ cường đại, đã khó khăn lắm đạt tới nguyên anh trung kỳ trạng thái đỉnh phong, khoảng cách hậu kỳ cảnh giới, chỉ có cách xa một bước. Hắc hắc, linh quan môn khác công pháp chẳng ra sao cả, cái này tế luyện ma ngẫu chi pháp, ngược lại là có chút có tác dụng. Ba người chúng ta liên thủ, vậy mà có thể trong thời gian ngắn như vậy, để cái này ma ngẫu cảnh giới tăng lên một bước dài. Thổ ma ngẫu thể nội, truyền đến ứng linh trạch thanh âm ông ông. Nguyên bản thời gian nửa tháng thực tế là không đủ, linh quan môn truyền thừa phương pháp cố nhiên thần diệu vô so, hơn 10 ngày cũng vẫn là quá ít, nhưng ở Âu Dương Minh Nguyệt cùng thần toán từ hai tên hậu kỳ đại cao thủ toàn lực giúp đỡ, vậy mà để bọn hắn sáng tạo một cái không nhỏ kỳ tích. Về phần vừa xảy bước tiến vào hậu kỳ cảnh giới, tiêu phàm cũng biết kia khả năng không lớn, ngược lại là không có cưỡng cầu. Mặc dù dựa theo kia ngọc bài ghi chép, xác thực có cơ hội luyện chế ra một bộ hậu kỳ cảnh giới thổ ma ngẫu, bất quá cái kia cũng phải để ý một cái cơ duyên và vận khí, cùng đủ để cho thổ ma ngẫu đại bạo phát thời cơ, tuyệt không phải chỉ là hơn 10 ngày quang cảnh có thể một lần là xong. Bất quá, tiêu đạo hiếu, người định dùng cái gì đến thúc đẩy cỗ này ma ngẫu đâu? Trước kia cái kia tàn hồn, sợ là lực có chưa đến ứng linh trạch lập tức hỏi. Lấy hắn thần hồn chi lực cường đại, đương nhiên đủ để thúc đẩy cỗ này nguyên anh trung kỳ trạng thái đỉnh phong thổ ma ngẫu. Nhưng bởi như vậy, thần hồn của hắn chi lực liền sẽ tiêu hao cực nhanh, dù sao hắn nguyên thần đối với thổ ma ngẫu đến nói thuộc về kẻ ngoại lai chân chính điều khiển thổ ma ngẫu còn phải đem thần hồn chi lực cùng thổ ma ngẫu hòa làm một thể trước mắt lưu tại thổ ma ngẫu thể nội hay là uy linh lão ma tàn hồn uy linh lão ma năm đó mặc dù cũng có nguyên anh sơ kỳ tu vi nhưng trải qua ngàn năm tiêu hao thần hồn chi lực trải qua cực kỳ nghiêm trọng thúc đẩy nguyên anh sơ kỳ cảnh giới thổ ma ngẫu tất nhiên là không thành vấn đề nhưng dưới mắt thổ ma ngẫu cảnh giới tăng lên nhiều như thế uy linh lão ma tàn hồn chi lực, liền còn thiếu rất nhiều. Tiêu phàm cười cười, nói, cái này cũng không cần thiết đáp bạn nhọc lòng, tiêu mỗ đã sớm chuẩn bị nói, ống tay áo lắc một cái, oán linh từ linh thú điểm bên trong bắn ra. Hóa vì một cái ba bốn tuổi tiểu niếp niếp, Âu Dương Minh Nguyệt cùng ứng linh trạch đã gặp oán linh một lần, bất quá dưới mắt tiểu niếp, vẫn là để bọn hắn lấy làm kinh hãi. Chỉ thấy tiểu niếp bên người, loáng thoáng vây quanh 10 cái người tí hon màu đen, ước chừng cao mấy tấc thấp. Dáng người yểu điệu, đều đều là nữ tử thân thể. Nhìn kỹ lại, cái này 10 cái người tí hon màu đen, vậy mà cùng kia 18 cô âm ma ngẫu cực kỳ tương tự. Chen trúc tại oán linh bên người, phảng phất chúng tinh phủng nguyệt. Ngay cả tiêu phàm thấy thế đều có chút kinh ngạc, nhưng nhìn qua, tiểu niếp lại rất vui vẻ. Có lẽ, nàng là đem những này người tí hon màu đen xem như một loại nào đó đồ chơi. Vô luận là ai, khi còn bé, đều cần đồ chơi. Trời sinh quỷ linh cũng không ngoại lệ, tiểu niếp vừa hiện thân, liền nhảy vào tiêu phàm thể nội, cùng tiêu phàm thân mật cùng nhau, quả thực thân mật. Kia mười cái người tí hon màu đen, cũng trong chấp nhoáng ẩn vào đến tiểu niếp thể nội, không thấy bóng dáng. Thân mật một lát, tiêu phàm vỗ vỗ tiểu niếp tròn căng đầu, bờ môi khinh động, tựa hồ muốn nói lấy cái gì. Kỳ thật tiêu phàm cùng oán linh ở giữa câu thông, hoàn toàn dựa vào thần thức giao lưu hoàn thành. Truyền âm nói chuyện, chỉ là tiêu phàm một loại nếm thử, cũng là quen thuộc. Tiểu niếp tại trong ngực hắn ngẩng đầu, hướng na bên cạnh thổ ma ngẫu nhìn một cái nhẹ gật đầu siêu một tiếng một đạo màu đen tàn hồn từ trong cơ thể nàng bay ra âu dương minh nguyệt cùng ứng linh trạch định thần nhìn lại rõ ràng là đại linh quan bộ dáng chỉ bất quá giờ phút này đại linh quan tàn hồn thần sắc đờ đẫn ngơ ngác phiêu hốt ở tiêu phàm trước mặt tiêu phàm thần thái lập tức ngưng trọng lên tay phải nhẹ nhàng vạch một cái cổ tay trái bên trên lập tức vỡ ra một đường vết rách chảy ra mấy giọt máu tươi tiêu phàm bấm tay gảy nhẹ cái này mấy giọt máu tươi bắn ra, đính vào đại linh quan tàn hồn trên thân. Tiêu phàm hai mắt khép hờ, miệng lẩm bẩm từng đạo pháp quyết đánh ra, kia mấy giọt máu tươi dần dần bị đại linh quan tàn hồn hút thu vào. Đi, tiêu phàm bỗng nhiên mở hai mắt ra, quát to một tiếng. Tàn hồn chấn động, liền là hướng xuống đất ma ngẫu phiêu nhiên mà đi, dán tại thổ ma ngẫu thân thể bên trên. Thổ ma ngẫu thân thể hào quang tỏa sáng, ẩn ẩn chảy ra một cỗ nhàn nhạt, nhạt mùi máu tanh, sau một lát, đại linh quan tàn hồn liền hoàn toàn không xuống mổ ma ngẫu thể nội, bóng dáng không gặp. Dùng cái thằng này tàn hồn đến điều khiển thổ ma ngẫu, ngược lại là phi thường phù hợp ứng linh chạy ồm ồm nói. Đại linh quan bản thân là hậu kỳ đại tu sĩ, thần hồn chi lực cực kỳ cường đại, mà lại là linh quan môn môn chủ, chính tông vu linh truyền nhân, lấy hắn tàn hồn thúc đẩy thổ ma ngẫu, chính là chính tuyển. Tiêu phàm sớm đã làm tốt cái này tay chuẩn bị, lúc này mới không chút do dự, chủ động nghênh địch. Âu Dương Minh Nguyệt tự nhiên tuyệt sẽ không cùng hắn tranh chấp. Đại trưởng lão cũng không biết có bao nhiêu kiêu ngạo, mắt thấy đại linh quan tàn hồn hoàn toàn dung nhập thổ ma ngẫu thể nội, Âu Dương Minh Nguyệt liền là chậm rãi đứng dậy, nói, "Việc này không nên chậm trễ, chúng ta đi thôi, Tiêu Phàm nhưng không có đi theo, ngược lại hỏi, "Đại trưởng lão, muốn tới đâu đi?" Tự nhiên là hướng tây, đi Thiên Mã đại lục, Âu Dương Minh Nguyệt từ tốn nói, mặt vô biểu lộ. Thiên Mã đại lục kỳ thật cũng là một cái hòn đảo chỉ là hòn đảo này lớn đến có chút không hợp thói thường vượt xa toa ma giới nam châu đại lục nhất đại quốc gia cương vực vì vậy tại thất dạ giới được xưng là thiên mã đại lục bọn hắn tại lôi minh thành thời điểm đã sớm đem hết thảy có thể tìm kiếm đạt được địa đồ đều làm đến trong tay tại cái này dị giới tha hương muốn sinh tồn tiếp quen thuộc hoàn cảnh chính là thứ nhất sự việc cần giải quyết có thể cảm ứng được có tốt mấy người thần hồn ấn ký đều tại thiên mã đại lục âu dương minh nguyệt chi ý là muốn đi trước thiên mã đại lục đi cùng những người kia tụ hợp. Hội tụ vào một chỗ đồng bạn càng nhiều, lực lượng liền càng cường đại, hành động mới càng thuận tiện. Tiêu phàm khẽ vuốt cằm, nói, mời đại trưởng lão cùng đáp bạn đi đầu một bước, tại hạ muốn đi trước đông phương Âu Dương Minh Nguyệt đôi mi thanh tú nhẹ nhàng nhau. Ứng linh trẻ cũng không tiện mở miệng. Đông Phương cũng quả thật có thể mơ hồ cảm ứng được một cái thần hồn ấn ký thiên diệu tiên tử thần hồn ấn ký. Sáu người khác thần hồn ấn ký, đều tại Tây Phương cùng hướng Tây Bắc, Thiên diệu tiên tử là một cái duy nhất bị không gian thông đạo đưa đến phía đông người. May mắn là, lần này cưỡng ép xuyên qua không gian thông đạo, thế mà không có vẫn lạc bất cứ người nào, cũng coi là vận khí cực dai. Theo lý, đương nhiên là hẳn là đi thiên mã đại lục, mau chóng cùng mấy người kia tụ hợp, tăng cường thực lực. Mà lại hỗn nguyên thượng nhân cùng thúy phu nhân đều ở bên kia, một khi cùng bọn hắn tụ hợp, ngũ hành thần toán cũng liền một lần nữa góp đủ đây là cam đoan bọn hắn tại thất giả dạ giới sinh tồn đồng thời thuận lợi tầm bảo tiền đề cơ bản. Bất luận một vị nào thủ lĩnh, đều sẽ làm ra quyết định như vậy. Âu Dương Minh Nguyệt cũng không ngoại lệ, đi trước thiên mã đại lục, tụ họp những người khác lại nói chốc lát, Âu Dương Minh Nguyệt nói, ngữ khí 10 điểm bình thản. Tiêu phàm nhẹ nhàng lắc đầu, nói, thật có lỗi, ta nhất định phải hướng đông. Chờ ta hòa thanh nhu tụ họp về sau, tự nhiên sẽ đi thiên mã đại lục, cùng các người tụ hợp Âu Dương Minh Nguyệt chậm rãi nói, thiên diệu thần hồn ấn ký lúc mạnh lúc yếu. Rất khó chuẩn xác cảm ứng được vị trí của nàng, mà lại nàng tựa hồ vẫn còn tiếp tục hướng phía đông di động cho nên ta nhất định phải đi tìm nàng tiêu phàm thanh âm không cao, ngữ khí lại cực kỳ kiên định. Biết rõ những người khác tại phía tây, thiên diệu tiên tử lại không hướng tây bên cạnh dựa vào, ngược lại hướng đông bên cạnh di động. Đây mới là tiêu phàm chân chính lo lắng, không hề nghi ngờ, thiên diệu tiên tử khẳng định là gặp nào đó loại phiền toái, hướng tây con đường bị trở ngại gì đây không phải một mình ngươi hành động. Âu Dương Minh Nguyệt song mi nhàn nhạt, nhạt dương lên. Đối với Âu Dương Minh Nguyệt mà nói, đây coi là phải là cực kỳ hiếm thấy. Đại trưởng lão thế mà động khí phách, từ giờ trở đi, là tiêu phàm không nhúc nhích chút nào. Âu Dương Minh Nguyệt ánh mắt lóe lên một vòng tàn khốc. Ứng linh trạch khe khẽ thở dài, nói, tiêu đạo hiếu. Dựa theo thiên diệu tiên tử thần hồn ấn ký biểu hiện phương vị đến xem, muốn tìm tới nàng, nhất định phải xuyên qua đông bình hoang nguyên. Người hẳn phải biết, Đông Bình Hoa Nguyên mức độ nguy hiểm. Trong đó không ít địa phương, thậm chí bị liệt là thất dạ giới cấm địa chỗ nguy hiểm như vậy, dù coi như là thất dạ giới bản thổ tu sĩ, cũng tùy tiện không dám xông vào đi vào, ngay cả đại tu sĩ đều vì thế mà choáng váng. Tiêu Phàm một người tiến về, phải xuyên qua toàn bộ Đông Bình Hoa Nguyên, nói theo một ý nghĩa nào đó, quả thực chính là tự hành muốn chết. Tự về còn không rảnh, nói thế nào viện thủ, ta biết Tiêu Phàm chỉ là nhàn nhạt trả lời dạng này ba chữ. Mặc kệ đông bình hoa nguyên cỡ nào nguy hiểm, chỉ cần thiên diệu tiên tử bị vây ở bên kia, hắn nhất định phải chạy tới. Đây là tiêu phàm nguyên tắc, ứng linh trạch không chịu được nhìn Âu Dương Minh Nguyệt một chút. Mặc dù cùng là đại tu sĩ, nhưng xuất phát thời điểm, mọi người đã sớm đạt thành chung nhận thức, lần này hành động, lấy Âu Dương Minh Nguyệt cầm đầu. Trong động phủ, trở nên 10 điểm yên tĩnh, mỗi người đều trầm mặc xuống, bầu không khí lại càng thêm khẩn trương. Tốt, hướng đông, cũng không biết quá khứ bao nhiêu thời điểm, Âu Dương Minh Nguyệt khẽ mở môi anh đào, chậm rãi nói, đồng thời hít một hơi thật sâu, đầy đặn hai ngọn núi, nhô thật cao. Đủ thấy đại trưởng lão ở sâu trong nội tâm, kém xa nàng mặt ngoài bình tĩnh như vậy. Bị một cái hậu sinh ván bối bức phải ngạnh sinh sinh thay đổi chủ ý, đối với Âu Dương Minh Nguyệt đến nói, kia đại khái cũng là bình sinh lần đầu tiên. Hết lần này tới lần khác tiêu phàm kia đương nhiên tỉnh táo cùng Âu Dương Minh Nguyệt tự thân thận trọng, làm cho nàng có khí đều vung không ra, chỉ có thể gắt gao kìm nén. Tiêu Phàm có chút xoay người, hướng Âu Dương Minh Nguyệt khom người một chút. Luôn luôn một từ, Âu Dương Minh Nguyệt lập tức nghiêng đầu đi, không nhận hắn lễ, chốc lát, rốt cục vẫn là thêm một câu. Chỉ này một lần, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Dù là Âu Dương Minh Nguyệt hàm dưỡng cho dù tốt, lại phải gìn giữ đại trưởng lão thận trọng, cái này miệng ác khí giấu ở trong lòng, cũng thực tế là không dễ chịu, vô luận như thế nào, đều cần như thế thoáng phát tiết một chút. Ừm, lần này, Tiêu Phàm rốt cục mở miệng cứ việc chỉ là cực kỳ đơn giản một cái giọng mũi, lại đại biểu cho tiêu phàm thái độ. Trên thực tế, Âu Dương Minh Nguyệt lần này chiều theo Tiêu Phàm, ở sau đó tầm bảo hành động bên trong, Tiêu Chân Nhân chỉ sợ cũng phải vô điều kiện phối hợp Âu Dương đại trưởng lão. Nếu không, đại trưởng lão nhất định rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Đông Bình Hoang Nguyên lại được xưng là Đông Bình quần đảo. Đông Bình quần đảo quy mô cùng hòn đảo tổng diện tích tại toàn bộ thất dạ giới, xếp hạng trước ba bên trong. Nhưng mà nếu bàn về Hoang Vu, Đông Bình quần đảo quần đảo chỉ sợ muốn xếp tại thứ nhất. Đầu tiên là bởi vì Đông Bình quần đảo chỗ vắng vẻ, cơ bản ở vào thất dạ giới Đông Bộ biên giới. Lại hướng đông chính là vô biên vô hạn biển cả. Tiếp theo là bởi vì nơi này khí hậu cực kỳ ác liệt, một năm bốn mùa, gió lốc không ngừng, thỉnh thoảng sẽ bộc phát ra kinh thiên động địa đại hải khiếu. Mà tại diện tích hơi lớn một chút hòn đảo trung ương, nhưng lại lâu dài phơi nắng, quanh năm suốt tháng không gặp được một giọt nước mưa từng mảng lớn hoang vu đến cực điểm sa mạc. Chỉ có rắn giết loại hình ẩn hiện trong đó, hoàn cảnh như vậy, thế tục phàm nhân căn bản liền không thể ở lại. Chỉ có tại cực thiểu số thiên tai chẳng phải liên tiếp phát sinh hòn đảo bên trên, mới có chút ít phàm nhân định cư. Mà phàm nhân, lại là tu chân giới nền tảng, không có có số lượng đông đảo phàm nhân, liền không cách nào sinh ra đầy đủ số lượng người tu chân, cũng liền không khả năng hình thành lớn tông môn. Vì vậy tại Đông Bình quần đảo, dõi mắt chỗ đến, trừ hoang vu chính là hoang vu. Thật vất vả nhìn thấy một tòa thành trì, quy mô cũng nhỏ đến thương cảm. Cùng Nam Châu đại lục siêu cấp thành lớn tương đối mà nói, những này cái gọi là thành trì, nhiều nhất chính là cái thổ lũy làng. Đương nhiên, nếu là thả trên địa cầu, những thành thị này cũng là không tính nhỏ, thậm chí còn có thể nói là thành phố lớn. Cái này tự nhiên là bởi vì, thất dạ giới quá mức rộng lớn, đông bình quần đảo hoang vu, là lấy thất dạ giới những người khác khói đông đúc chỗ làm đối so. Tổng cộng, Đông Bình quần đảo Phạm nhân nhân khẩu cũng là hàng trăm triệu. Chỉ là quần đảo diện tích thực tế quá lớn, cái này hàng trăm triệu nhân khẩu đặt ở trong đó, quả thực chính là giọt nước trong biển cả. Nhưng mà Đông Bình quần đảo linh khí cũng không mỏng manh, cùng thất dạ giới địa phương khác đồng dạng, tính được 10 điểm bình thường. Vì vậy, Đông Bình quần đảo liền xuất hiện một loại hiện tượng kỳ quái nơi này người tu chân tổng số rất ít. Tu chân tông môn quy mô cũng rất nhỏ, tu sĩ cấp cao số lượng cũng rất nhiều. Đương nhiên, đa số đều là chút không muốn thụ môn quy ước thuốc tán tu, tại cái này ngoài vòng giáo hóa chi địa, chiếm núi là vua, xưng tôn xưng tổ, tự tại tiêu giao. Đừng nhìn đông bình quần đảo hoang vu, các loại tài nguyên lại dư giả cực kỳ, chỉ cần ngươi có bản lĩnh, cơ hồ là muốn cái gì liền có cái gì. Trong biển có động vật biển, trên trời có yêu cầm, trong núi có thú tộc. Diện tích lớn nhất đông bình đảo trong đảo đại sa mạc Gobi chỗ sâu, còn có vô số kỳ trùng. Cùng Nam Châu đại lục man hoang thế giới đồng dạng, Đông Bình quần đảo là thợ săn thiên đường. Người thủ đoạn cao minh, nơi này tuyệt đối là thiên đường. Thu hoạch chi phong, xa không phải địa phương khác thợ săn có thể chịu được so sánh. Thất dạ giới chỉ ít có mấy cái danh chấn một phương đại thế gia. Nó đời thứ nhất tiên tổ, chính là tại Đông Bình quần đảo săn được hiếm thấy chim quý thú lạ mà làm giàu. Có là lấy chi đổi một món khổng lồ tài phú cách xù, từ đây phú khả địch quốc. Có thì là ăn những này dị thú nội đan, luyện thành tuyệt thế thần công trở thành một phương vô địch tông sư. Đương nhiên, nếu như người bản sự không tốt, nơi này càng là người thiên đường. Hồn phi thiên nước, sau mấy tháng, tiêu phàm, Âu Dương Minh Nguyệt cùng ứng Linh Trạch xuất hiện tại Đông Bình Trung ương đảo, đại sa mạc Gobi bên ngoài. Dõi mắt nhìn thấy, cát vàng mênh mông, một chút thấp bé bụi cây, tô điểm tại hoàng trong cát, lộ ra đặc biệt thê lương hoang vu. Đông Bình đảo khu vực Trung ương cái này minh mông vô bờ từ từ sa mạc, mới thật sự là trên ý nghĩa Đông Bình hoang nguyên rất nhiều tu sĩ cấp cao miệng bên trong đông bình hoang nguyên, chỉ cũng là cái này một khối sa mạc. Nơi này là kỳ trùng dị thú thiên địa, thất dạ giới đại danh đỉnh đỉnh thập đại kỳ trùng, tại đông bình hoang nguyên bên trong có thể tìm tới 7 loại trở lên. Trong đó liền bao quát lưng sắt con bọ ngựa, đứng tại đại sa mạc Gobi bên ngoài một tòa núi nhỏ đỉnh phía trên, ứng linh chạy ánh mắt lóe lên một vòng vẻ chán ghét, chậm rãi nói, thật là một cái cổ quái địa phương đối điểm này, tiêu phàm cùng Âu Dương Minh Nguyệt đều không có nói lời phản đối. Sát thực đủ cổ quái. Tại Đông Bình Hoang Nguyên, bởi vì lòng đất đông cực từ ánh sáng ảnh hưởng, không gian chi lực là hỗn loạn. Ở đây, không cách nào ở trên không phi đột, chỉ có thể kề sát đất phi hành, mà lại tốc độ bay chậm làm cho người khác giận sôi. Mặc kệ người ra sao chờ phi đột cao thủ, vừa tiến vào Đông Bình Hoang Nguyên, đều chỉ có thể lão nghiêu kéo vỡ xe, từ từ sẽ đến. Theo Âu Dương Minh Nguyệt nói, tại Nam Châu Đại Lục Nam Dương Biển cả chỗ sâu, cũng có một mảnh dạng này hải vực, thuộc tới lòng đất từ ánh sáng ảnh hưởng, trời chim cùng nhân loại tu sĩ đều không thể phi độn. Khó trách thiên diệu tiên tử sẽ bị vây ở hoang nguyên nơi nào đó, tại dạng này không cách nào không chung nhanh chóng phi độn địa phương, lại trải rộng các loại cực kỳ am hiểu chém giết gần người, số lượng đông đảo kỳ trùng quái kiến, vô luận là ai, chỉ sợ đều là thúc thủ vô sách. Cái này còn thôi, nhất là để người khó mà tiếp nhận chính là, đông cực từ quang trời sinh khắc chế các loại canh kim loại pháp bảo. Chỉ cần là canh kim loại pháp bảo binh khí, tại Đông Bình Hoang Nguyên bên trong là không cách nào sử dụng, dù chỉ là pháp bảo binh khí bên trong trộn lẫn có bộ phân canh kim vật liệu, cũng giống vậy sẽ lớn thụ ảnh hưởng. Chính là đầu này cấm chế, để ứng linh trạch đối với nơi này tràn ngập chán ghét chi ý. Hắn bản mệnh pháp bảo, chính là canh kim loại, ở đây căn bản liền không cách nào tế ra. Bản mệnh pháp bảo không thể tế ra đối địch, lực chiến đấu của hắn lập tức liền hàng một mảng lớn, chỉ có thể dựa vào thổ ma amen thông tác chiến. Phải nói, Bây giờ đã đạt đến tại Nguyên Anh trung kỳ đỉnh phong cảnh giới thổ ma ngẫu, sức chiến đấu tính được cực nó cường hãn, không thua tại phổ thông Nguyên Anh hậu kỳ đại tu sĩ, chỉ là ứng linh trẻ còn có chút không quen mà thôi. Bộ thân thể này, cuối cùng không phải là của mình, là mượn tới, khu xử, từ đầu đến cuối không cách nào thuận buồm xuôi gió. Tiêu Phàm cười cười, nói, đáp bạn, thổ ma ngẫu tại cái này qua trong vách, nhưng thật ra là nhất chiếm tiện nghi không có thể phi thiên, vậy liền độn địa không có cái gì so thổ ma ngẫu thuật độn thổ càng xuất thần nhập hóa. Dù coi như những cái kia hung hãn vô so kỳ trùng, đối mặt có thể tùy thời cùng đại địa hòa làm một thể thổ ma ngẫu, đều không có biện pháp gì tốt. Ứng linh trạch hừ một tiếng, ngược lại là không có phản bác. Kỳ thật lần đầu nghe tới Đông Bình Hoa Nguyên canh kim cấm chế thời điểm, tiêu phàm trong lòng chỉ có càng thêm phiền muộn. Hắn vẩy rồng giáp mặc dù một lần nữa rèn luyện qua, đem trước đây gia nhập trong đó tất cả cái khác vật liệu đều loại bỏ rơi, bao quát tại canh kim vật liệu bên trong đại danh đỉnh đỉnh thiết mẫu bột mài, bảo trì thiên địa dị thú giao long tài liệu thuần khiết tính. Nhưng ở Đông Bình Hoang Nguyên, phải rồng giáp cũng là có thể từ đầu đến cuối cất giữ tại chữ vật vòng tay bên trong. Bởi vì luyện vào trong đó bốn mảnh kim giao vương bản mệnh vảy rồng, là thuần túy nhất rưỡi kim vật liệu. Không có vảy rồng giáp hộ thể, chỉ phải suy nghĩ một chút lưng sắt con bọ ngựa tiến thối như điện chém giết gần người thủ đoạn, liền không chịu được hàn khí hứa ra. Loại kia thiên phú thần thông, thực tế không phải nhân loại tu sĩ ngày mai cố gắng liền có thể hoàn toàn không nhìn. Ngay cả tiêu phàm cường hoành như vậy luyện thể thuật sĩ đều là như thế, tu sĩ khác chỉ có càng thêm không chịu nổi. Nhất làm cho tiêu phàm im lặng là, linh thú điểm bên trong lưng sắt con bọ ngựa còn tại ngủ say, mảy may không tỉnh lại nữa ý tứ. Những này lưng sắt con bọ ngựa cố nhiên là cực dai giúp đỡ. Sức chiến đấu kỳ mạnh, nhưng cái này ngủ say tiến dài thời gian cũng thật không khỏi quá dài, dài đến đại bộ phận phân tu sĩ căn bản cũng không có như thế thọ nguyên có thể chờ đợi bọn hắn tiến giai thành công nếu không có lương sát còn bọ ngựa tương trợ tiến vào đông bình hoang nguyên tiêu phàm trong lòng bao nhiêu muốn bình yên một chút tiêu phàm người còn có thể cảm ứng được thiên diệu thần hồn ấn ký sao đứng tại tiêu phàm bên người âu dương minh nguyệt mở miệng hỏi mấy ngày trước đó bọn hắn chưa đến đông bình hoang nguyên khu vực biên giới lúc âu dương minh nguyệt cùng ứng linh trạch liền đồng thời mất đi đối thiên diệu tiên tử thần hồn ấn ký cảm ứng cơ hồ khiến phải hai người bọn họ ngừng lại không có ý định tiếp tục hướng phía trước bởi vì trừ thiên diệu tiên tử chủ động che đậy lại cái này thần hồn ấn ký bên ngoài kia cũng chỉ còn lại có một loại khả năng thiên diệu tiên tử đã vẫn lạc vô duyên vô cớ nàng che đậy lại thần hồn của mình ấn ký làm cái gì nàng hẳn là có thể cảm ứng được tiêu phàm âu dương minh nguyệt ứng linh trạch bọn người chính hướng nàng vị trí di động rõ ràng là đến cùng nàng tụ hợp gặp phải tình huống như thế này che đậy thần hồn của mình ấn ký trừ phi là không muốn tiếp tục cùng bọn hắn đồng hành. Mà ở cái này dị giới tha hương, nhất là tại lấy hung hiểm chứ danh Đông Bình Hoang Nguyên, nàng đơn thương độc mã. Muốn làm gì, cái này quá không hợp với lẽ thường. Tại Đông Bình Hoang Nguyên bên trong, dù coi như là thiên diệu tiên tử cao thủ như vậy, vẫn lạc phong hiểm cũng phi thường cao. Bất quá tiêu phàm lại khăng khăng mình vẫn như cũng có thể cảm ứng được thiên diệu tiên tử tồn tại. Điểm này, tiêu phàm vẫn chưa hoang ngôn khi dễ, hắn cùng thiên diệu tiên tử ở giữa, không cần tương hỗ gieo xuống thần hồn ấn ký liền có thể cảm ứng được với nhau sự tồn tại của đối phương thiên diệu tiên tử bản mệnh châu đều bị tiêu phàm luyện hóa chân quý nhất thiên âm chân nguyên cũng vĩnh viễn lưu tại tiêu phàm huyết mạch bên trong loại cảm ứng này xa so thần hồn ấn ký phải mạnh mẽ được nhiều nói thật đối tiêu phàm kiên trì như vậy ứng linh trạch là không thể nào tin được tại hắn nghĩ đến tiêu phàm chỉ là không cam tâm mong đợi kỳ thích phát sinh căn cứ tình hình đến phân tích thiên diệu tiên tử đã vẫn là khả năng cực lớn. Âu Dương Minh Nguyệt lại không nói gì thêm, chỉ tiếp tục hướng đại sa mạc Gobi xuất phát. Có thể, Đông Bắc phương hướng tiêu phàm trả lời, vẫn như cũng là lời ít mà ý nhiều. Đi, Âu Dương Minh Nguyệt lại không nói nhảm, ống tay áo lắc một cái, từ chữ vật vòng tay bên trong bay ra một đạo cam hào quang màu vàng, trong nháy mắt hóa thành một đầu dài đến hai trượng trăm chân trùng, xúc tu bay múa, hai viên lớn răng nanh lộ ra miệng bên ngoài, trong miệng hồ hồ phun khí độc cực kỳ hung mãnh kiệt ngạo. Âu Dương Minh Nguyệt gót sen nhẹ dơ lên, đạp đến con rết trên lưng, kia con rết gật gù đắc ý, mở ra trăm chân, hướng về dưới núi vội sông mà đi. Loại này con rết ngay tại chỗ tên là độc nhãn trùng, kỳ thật cùng cái khác con rết đồng dạng, là mắt kép. Sở dĩ bị bố trí cổ quái như vậy một cái tên, còn tại ở chán của nó ở giữa, có một loại giống như con mắt phần, từ xa nhìn lại, cùng chỉ có một con mắt không khác. Độc nhãn trùng biệt danh, bởi vậy mà tới, nghe nói, loại này độc nhãn trùng là đông bình hoang nguyên bên trong tốt nhất phương tiện giao thông một trong, nhìn qua kiệt ngạo bất tuần, nhưng thật ra là cực thiểu số có thể bị nhân loại thuần phục độc trùng bên trong một loại. Độc nhãn trùng mặc dù không biết phi hành, lại tại đại sa mạc Gobi bên trong chạy vội như bay, tốc độ xa so tu sĩ tầm thường tầng trời thấp phi độn thực sự nhanh hơn nhiều. Nếu không, lấy đông bình hoang nguyên rộng lớn, bằng bọn hắn nhận cực độ áp chế tầng trời thấp phi độn tốc độ, muốn đuổi đến thiên diệu tiên tử nơi ở, không có 3 năm 5 năm, kia là nghĩ cùng đừng nghĩ. Bây giờ có trăm chân trùng thay đi bộ, coi như hết thảy thuận lợi, chạy tới cũng còn cần 2 3 năm. Vừa đến một lần, chính là 4 5 năm quang cảnh. Cũng may đối với người tu chân đến nói, ba mấy năm còn có thể hao tổn nổi. Audio điện tử võ tấn bền. Chương 1220, cát thận thú. Hơn một tháng sau, một mảnh xanh um tươi tốt sa mạc ốc đảo xuất hiện tại ba người trước mắt. Tại Nam Châu Đại Lục, dạng này cảnh trí rất phổ biến, đoàn người đã sớm không cảm thấy kinh ngạc. Nhưng là tại thất dạ giới dạng này hết thảy đều là lấy màu xám làm chủ yếu màu cơ bản giao diện, lại là tại Đông Bình Hoa Nguyên dạng này đại sa mạc Gobi bên trong, bỗng nhiên xuất hiện dạng này một chỗ màu xanh biếc giạt rào sa mạc ốc đảo, lại có vẻ đầy đủ chân quý, khiến người gặp một lần phía dưới, liền là ý chí lớn sướng. Ốc đảo diện tích không phải quá lớn, chiếm diện tích hẹn 5 mẫu, ở vào hai nơi núi Cát Sơn Cốc Bồn Địa ba đầu thổ hoàng sắc trăm chân trùng tại cách ốc đảo bên ngoài hơn 10 trượng rừng bước. Ốc đảo biên giới, một đầu thú nhỏ thò đầu ra hướng bên này nhìn quanh một chút, liền là cực nhanh rụt trở về, tựa hồ nhận một loại nào đó kinh hãi. Một sợi nụ cười thản nhiên, tại Âu Dương Minh Nguyệt khóe miệng hiện lên, tựa hồ có chút vui vẻ. Mặc dù là người tu chân, cái gì ác liệt hoàn cảnh đều không để trong lòng, nhưng đã lâu chưa từng thấy đến dạng này đầy dẫy xanh ngắt điều kiện gây nên, tâm tình hay là không khỏi có chút hậm hực. Cái này ốc đảo ngược lại vẫn có thể xem là một tề thư giãn kiềm chế thuốc hay. Động thủ đi, không nên ở chỗ này chỉ hoãn quá nhiều thời gian ứng linh trạch rõ ràng không có như vậy nhàn tình nhã trí, ôm ôm nói. Tốt, chia ra hành động lại lại thưởng thức ốc đảo cảnh đẹp một lát, Âu Dương Minh Nguyệt rốt cục nhẹ gật đầu, thậm chí nhịn không được khe khẽ thở dài, phảng phất rất không nỡ phá hư trước mắt phong cảnh. Ứng linh trạch cười hắc hắc, thổ ma ngẫu lăn khỏi chỗ, hóa thành cuồn cuộn cát vàng, trong chớp nhoáng chui vào sa mạc trong hoang mạc không thấy bóng dáng, Âu Dương Minh Nguyệt cùng tiêu phàm liếc nhau, không hẹn mà cùng dẫm mạnh dưới chân trăm chân trùng, không chậm không nhanh hướng Na Úc đảo tới gần. Hơn một tháng, bọn hắn mặc dù một mực toàn lực đi đường, cũng bất quá vẫn là tại Đông Bình Hoang Nguyên khu vực biên giới, cách chân chính khu vực trung tâm còn xa. Dù là như thế, bọn hắn trên đường đã thu thập 6 tốp độc trùng, mỗi một nhóm độc trùng số lượng đều không ít, tốt tại cấp bậc đều không cao, lấy ba người tu vi cảnh giới, tất nhiên là thong dong ứng đối, không tốn sức chút nào ra ngoài ý định chính là vừa mới đạp mạnh tiến vào đại sa mạc Gobi không có mấy ngày. Nguyên bản một mực tại linh thú điểm bên trong nằm ngáy o o lưng sắt con bọ ngựa lần lượt tỉnh lại, hưng phấn tại linh thú điểm bên trong chi chi kêu to, chỉ muốn chui ra ngoài. Ngược lại để tiêu phàm có chút hưng phấn một trận, sau đó, lưng sắt con bọ ngựa quả nhiên thi thố tài năng. Nhóm đầu tiên đụng phải một tiểu bầy độc trùng, tiêu phàm bọn người cơ hồ đều không thế nào xuất thủ. Liền để ba mười mấy con lưng sắt con bọ ngựa bao tròn, Trải qua mấy năm ngủ say, tỉnh lại lưng sắt con bọ ngựa mặc dù chưa lần nữa tiến dai, khí tức lại so lúc trước cường đại hơn nhiều, nhất là hai con tam dai con bọ ngựa. Màu xám sắt phần lưng thậm chí xuất hiện từng đạo sáng ngân sắc hình khuyên vằn, như ẩn như hiện. Lộ ra cực kỳ cổ phác thần bí, những này tại thần Long Uyên đầm lầy đại lượng thôn vệ cái khác độc trùng lưng sắt con bọ ngựa, trở nên càng thêm hung mãnh hiếu chiến, dũng cảm tiến tới mảnh này nhìn qua đẹp không sao tả xiết sa mạc ốc đảo đừng bảo là âu dương minh nguyệt không muốn phá hư ngay cả tiêu phàm đều có chút không đành lòng hạ thủ nhưng bọn hắn cũng không nghĩ đường vòng mà đi tại đường lui của mình bên trên lưu lại khổng lồ như vậy tai họa ngầm mặc dù ngụy trang rất khá tại tiêu phàm cùng trong mắt người hay là một chút liền có thể nhìn ra được tòa này ốc đảo là cực kỳ cao minh huyễn thuật huyễn hóa mà thành nhất là tiêu phàm bản thân liền là huyễn trận đại sư cái này khu khu trùng loại huyễn thuật tự nhiên không gạt được hắn. Tiêu phàm cùng Âu Dương Minh Nguyệt trước một bước đến ốc đảo, cỏ xanh như tấm đệm, nước chảy róc rách, thỉnh thoảng có thú nhỏ thân hình ẩn hiện trong đó, hết thảy đều lộ ra chân thật như vậy, tĩnh mịch mà ấm áp. Huyến thuật cao minh như thế, tại độc trùng bên trong, cũng coi là rất lợi hại, hẳn là các thận thú. Hoặc là có ít nhất các thận thú đích hệ huyết mạch đánh giá ốc đảo Mỹ lệ cảnh trí, Âu Dương Minh Nguyệt chật chật tán thán nói. Các thận thú, chính là thất giả giới thập đại kỳ trùng một trong, tại đông bình hoang nguyên bên trong chợt có ẩn hiện là thận thú biến chủng cùng tiêu phàm vảy rồng giáp bên trong trộn lẫn hải thận thú gân thú đồng giạc, đều đều là chính tông nhất thận thú huyết mạch có thể xưng huyễn thuật đại sư nhưng nơi đây còn xa xa không đến đông bình hoang nguyên giải đất trung tâm lấy các thận thú đại danh đỉnh đỉnh hẳn là không đến mức xuất hiện tại đại sa mạc gobi khu vực biên giới vì vậy âu dương minh nguyệt suy đoán có thể là một loại nào đó mang theo các thận thú đích hệ huyết mạch linh trùng huyễn hóa mà thành cái này ốc đảo Ốc đảo chính giữa, có hai mắt thanh tuyền, nước suối róc rách, thanh tịnh thấy đáy, thậm chí còn có thể nhìn thấy thanh tuyền bên trong tiêu giao tự tại du động mấy đuôi tiểu ngư. Âu Dương Minh Nguyệt đứng tại hai uông thanh tuyền trước đó, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, hai mắt khép hờ, khẽ mở môi anh đào, miệng lẩm bẩm, bỗng nhiên ở giữa, một đoàn tinh xảo kim sắc lôi cầu nổi lên. Đào mắt, kim sắc lôi cầu liền hóa thành vài thước lớn nhỏ một đoàn lôi điện, kim quang lóa mắt. Hai mắt thanh tuyền trơn nhẵn như gương mặt ngoài, bỗng nhiên lên từng vòng từng vòng gợn sóng mấy vị kia du động tiểu ngư tựa hồ nhận một loại nào đó kinh hãi tại thanh tuyền bên trong cấp tốc xuyên qua ngay sau đó mặt đất bắt đầu nhẹ nhàng chấn động sau đó chấn động càng ngày càng kịch liệt toàn bộ ốc đảo đều kịch liệt lay động rất rõ ràng các thận thú cảm thấy cực độ nguy hiểm chỉ tiếc hết thảy đều đã trễ cái này các thận thú vậy mà để âu dương minh nguyệt đi tới nó phụ cận còn sớm kích phát hạo dương thần lôi nơi nào còn có khả năng đào tẩu phích lịch một tiếng, kim sắc lôi điện trùng điệp đánh vào hai mắt thanh tuyển phía trên. Một tiếng phẫn nộ đến cực điểm tê minh thanh bỗng nhiên vang lên, thanh tuyển bốn phía mười mấy cây nhỏ bỗng nhiên hóa thành mười mấy đầu màu đỏ thẫm dâu thịt, to như tay em bé, qua hướng tiêu phàm cùng Âu Dương Minh Nguyệt hoành quét tới. Toàn bộ ốc đảo cũng đang bay nhanh cải biến nhan sắc, những cái kia như đệm cỏ xanh cùng thấp bé lục sắc bụi cây, đều trong nháy mắt biến thành màu đỏ thịt sắc cùng màu nâu xanh. Đầu này yêu vật chính đang nhanh chóng hiện ra nguyên hình, Tiêu phàm mười ngón rũi ra, mấy chục đạo tinh xảo ngân sắc lôi điện hối hả oanh ra, mang theo có chút thuần chính mậu thổ thần lôi khí tức, trong đó sen lẫn tà khí đại yếu bớt rất nhiều, thần lôi uy lực cũng bởi đó tăng cường không ít. Mậu thổ thần lôi chuẩn xác không sai lầm đánh vào mười mấy đầu màu đỏ thấm dâu thịt phía trên, lập tức khói xanh ứa ra, mùi xú khí hơi thở bốn phía. Lại là một tiếng đau đớn tê minh vang lên, lúc này, yêu vật rốt cục hiện ra nguyên hình, chính là một đầu dài đến hơn 10 trượng thần lằn trạng quái thú, miệng tai to rộng, hai con mắt đóng chặt. Nước mắt bắn ra mà ra, kia hai hoàng thanh tuyền, chính là thần lằn trạng quái thú hai con mắt biến thành, bị hạo dương thần lôi chính diện đánh chúng, nơi đó còn có mảy may hạnh lý. Tự nhiên lập tức liền biến thành mù loà, thần lằn trạng quái thú miệng bên trong không ngừng phát ra thống khổ gào thét, dưới chân lại hào nghiêm túc, xê dịch bốn đầu trắng kiện đùi. Liền muốn hướng phương xa chạy thục mạng, chỉ thấy dưới mặt đất bỗng nhiên chui ra một cái cao tới mấy trượng thổ hoàng sắc cự nhân, sơ cao song chùy hướng thần lằn trạng quái thú mãnh kích mà hạ. Thần lằn trạng quái thú mặc dù mù hai mắt, mắt không thể thấy, cái khác giác quan vẫn như cũ nhạy cảm, cảm ứng được cực độ nguy hiểm, lúc này rít lên một tiếng. Phía bên trái bên cạnh lóe lên, ầm ầm hai tiếng, hai viên cự trùy hay là trùng điệp đánh vào thần lằn trạng quái thú phần lưng, lập tức đem chính muốn chạy trốn quái thú đánh cho một cái lảo đảo liền nằm sấp xuống dưới, vùng vẫy một hồi, không đứng dậy được. Tiêu phàm ống tay áo lắc một cái, sắt hào quang màu xám lấp lánh, hơn 30 con lưng sắt con bọ ngựa từ linh thú điểm bên trong bắn ra, tranh nhau chen lấn hướng bị đánh ngã thằn lằn trạng quái thú bổ nhào qua. Thằn lằn trạng quái thú tựa hồ ý thức được vẫn lạc nguy hiểm gần ngay trước mắt, ra sức đứng lên. Liền muốn tiếp tục đào tẩu, lại nơi nào còn đi được rơi. Thoáng qua ở giữa, liền bị ba mười mấy con lưng sắt con bọ ngựa đuổi kịp, vung vẩy hai con cự kìm, giơ tay chém xuống, máu tươi vẩy ra. Tiếng giống thảm thiết âm thanh kinh thiên động địa, trong chốc lát, lưng sắt còn bọ ngựa ngay tại thần lằn trạng quái thú các vị trí cơ thể móc ra hơn 30 lỗ thủng, lập tức không chút do so dự, liền nhau nhau từ những này lỗ thủng bên trong chui vào, tại thần lằn trạng quái thú thể nội ăn như gió cuốn. Thần lằn trạng quái thú trong chốc lát liền duy trì không được, rú thảm lấy trên mặt đất không ngừng lăn lộn. Mênh mông sa mạc phía trên, bụi mù cuồn cuộn, cát vàng đầy trời. Bất quá ngắn ngủi một thời gian uống cạn chung trà, thần lằn trạng quái thú liền đình chỉ dẫy ruộng, tiếng hét thảm cũng im bặt mà dừng, trở nên yên tĩnh im ắng. Quái thú này đã bị lưng sắt con bọ ngựa sống sờ sờ cắn chết rồi. Lưng sắt con bọ ngựa lại cũng không vội vã từ quái thú thể nội ra, mà là tại bên trong không quan tâm, ăn như gió cuốn. Tại lưng sắt con bọ ngựa thực đơn bên trong, tuyệt đại bộ phân đều là cái khác độc trùng. Trên cơ bản, liền không có cái gì vật sống, là lưng sắt con bọ ngựa không thể ăn. Bọn chúng chẳng những chém giết gần người thời điểm tiến thối như điện, không gì không phá, hơn nữa còn có được khiến người kinh hãi muốn tuyệt cực kỳ tốt khẩu vị, bất kỳ cái gì đồ vật, bọn chúng cơ hồ đều ăn đến say sưa ngon lành, sức ăn cực dai. Thần lằn trạng quái thú dài đến vài chục trượng thân hình khổng lồ, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, cực nhanh khô quắt xuống dưới. Ba mười mấy con lưng sát con bọ ngựa mặc dù không có khả năng đem khổng lồ như vậy một đầu độc trùng cắn nuốt không còn một mảnh, nhưng một quãng thời gian dài như vậy, lại đầy đủ bọn chúng đại lượng thôn phệ độc trùng thể nội ẩn chứa tinh hoa, những cái kia cứng rắn ra cùng xương cốt, không tại thôn vệ phạm vi bên trong. Tinh hoa hút sạch, bất kỳ cái gì dữ dội ra hỏa đều sẽ trở nên khô quắt không chịu nổi. Tiếp qua một trận, suy 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 không ngừng, thằn lằn trạng quái thú trở nên u ám không sáng ra, bị vung vẩy cự ngao phá tan thành từng mảnh, lưng sắt còn bọ ngựa nhau nhau hướng sắp xuất hiện đến, trực tiếp tránh tiến vào tiêu phàm linh thú điểm bên trong, bắt đầu tiêu hóa cái này khó được mỹ vị tiệc. Tiêu đạo hiếu, cái này mặc dù không phải chân chính các thận thú, nhưng lại có các thận thú thuần chính nhất huyết mạch truyền thừa, ngươi những cái kia tiểu côn trùng cố nhiên khẩu vị cực dai, tổng cũng còn có chút đồ vật cho ngươi còn lại, chẳng lẽ liền một chút hứng thú đều không có a? À? Tràn ngập ao ước quét tiêu phàm bên hông linh thú điểm một chút, thần toán tử ứng linh trạch có chút chua chua nói. Tiêu phàm không chút khách khí, cánh tay một dương, ầm vang âm thanh bên trong, thần lằn trạng đã khô quát thân thể lập tức hồi phi yên diệt, chỉ có một đầu tuyết trắng dài gân lưu giữ lại, ước chừng dài mười mấy trượng ngắn, dài gân bên trên giữ lại 10 phân rõ ràng thằn lằn trạng quái thú khí tức. Đây chính là các thận thú chính tông hậu duệ gân thú. Tiêu phàm tin tưởng, nếu như đem đầu này tuyết trắng dài gân cùng mình tù long tác tan luyện đến cùng một chỗ, tù long tác tập kích hiệu quả cùng uy năng còn muốn nâng cao một bước, trở nên càng thêm suốt quỷ nhập thần, không thể nắm lấy. Như vậy to lớn một đầu kỳ trùng, trong chốc lát liền bị diệt sát phải hài cốt không còn, chỉ còn lại có một đầu gân thú. Ứng linh trạch nhìn một chút trên đất cho tàn, lại nhìn một chút Tiêu Phàm, cũng chỉ có thể lặng lẽ nghiêng đầu đi, đối Tiêu Phàm loại này độc bá chỗ tốt thói quen xấu, ứng linh trạch mặc dù không quen nhìn, cũng chỉ có thể tạm thời khoan dung. Hắn cũng không muốn lúc này cùng Tiêu Phàm toàn diện trở mặt, vậy đối với hắn nửa điểm chỗ tốt đều không có. Tiến vào Đông Bình Hoang Nguyên về sau, cơ hồ vô một ngày không chiến, khác nhau chỉ là chiến đấu quy mô lớn tiểu. Đại sa mạc Gobi độc trùng kỳ thú nhiều vô số kể trong đó không ít đều có cực mạnh lãnh địa ý thức, đối bất luận cái gì kẻ ngoại lai đều là ngay lập tức phát động công kích. Tốt tại chính thức có thể cho ba người tạo thành uy hiếp kỳ trùng dị thú còn không tính quá nhiều, chỉ có số ít tam giai đại thành linh trùng xuất hiện, tứ giai trở lên chân chính trùng vương, chưa đụng phải. Những ngày xuất hiện linh trùng cơ bản đều thành lưng sắt con bọ ngựa trong bụng thức ăn ngon. Cũng có cực thiểu số độc trùng, ngay cả lưng sắt con bọ ngựa cũng không nguyện ý dính, tự nhiên là bị tiêu phàm ba người thi triển lôi đình thủ đoạn diệt sát đi chỉ cần không xuất hiện tứ giai trùng vương, lấy tiêu phàm đám người thần thông là sẽ không gặp phải chân chính nguy hiểm. Nhưng mà, mọi thứ đều có ngoại lệ. Đến tháng thứ sáu thời điểm, bọn hắn đã xâm nhập đại sa mạc Gobi, tại một chỗ tràn đầy thô giáp cát đá đá cội bồn địa trung ương, gặp được tiến vào đại sa mạc Gobi đến nay trận đầu chân chính ác chiến. Lần này, bọn hắn đối thủ nhìn qua không chút nào thu hút, chính là một loại chỉ có dài gần tất ngắn màu ngà sữa tiểu trùng. Loại này màu ngà sữa tiểu trùng, bên ngoài đồng hồ cũng không giữ tợn khủng bố, ngược lại có chút tinh xảo đáng yêu, toàn thân lóng lánh ánh sáng dịu dịu, linh khí mở mịt, thành quần kết đội, vây quanh ba người bọn họ ông ông bay múa, cũng không chủ động hướng bọn hắn phát động công kích, chính là không chịu rời đi. Nếu như vẻn vẹn chỉ là như thế, cũng không có gì vội vàng, cũng có thể cùng những này tinh xảo đáng yêu linh trùng trêu đùa một phen, lại rời đi hồ này dương bồn địa. Nhìn ra được, nơi này vốn là một chỗ không nhỏ hồ nước, cũng không biết bao nhiêu vạn năm trôi qua sớm đã khô cạn bởi vì ít ai lui tới như trước vẫn là duy trì hồ dường bồn địa nguyên trạng nhưng mà tiêu phàm bọn người như như lâm đại địch ngay cả âu dương minh nguyệt đều thần sắc ngưng trọng không khách khí chút nào tế ra trí dương lôi điện đem quay chung quanh ở bên người tiểu trùng oanh sát tiêu phàm cũng cùng âu dương minh nguyệt đồng dạng, thi triển mậu thổ thần lôi điện tránh lôi minh oanh sát màu ngà sữa tiểu trùng số lượng không chút nào tại âu dương minh nguyệt phía dưới ứng linh trạch dứt khoát điều khiển thổ ma ngẫu Hóa thành một cỗ thổ lốc xoáy màu vàng, đem vô số linh trùng cuốn vào, xoắn đến vỡ nát. Đối với Âu Dương Minh Nguyệt đám người trắng trợn đồ sát, màu ngà sữa tiểu trùng tựa hồ không có chút nào để ý, vô luận bị bọn hắn oanh sát bao nhiêu, đều sẽ có càng nhiều côn trùng cuồn cuộn không tuyệt hướng bên này chen chúc mà đến, phảng phất là tranh nhau chen lấn muốn trước đi tìm cái chết. Nhìn qua, những này tiểu trùng thực tế đối Âu Dương Minh Nguyệt bọn người không có chút nào tổn thương. Tiêu Đạo Hữu, tiếp tục như vậy không thể được linh lực trôi qua quá nhanh, chúng ta kiên trì không được bao lâu. Cát vàng cụ trong gió, truyền đến ứng linh trạch nôn nóng thanh âm. Vị này danh xưng Bắc Địa thần toán thứ nhất cao nhân. Có lẽ là lần này tầm bảo đoàn đội bên trong tính cách táo bạo nhất, nếu không phải như thế. Lúc trước cũng không lại bởi vì một viên linh thạch cực phẩm, liền dám đắc tội nguyên linh giáo đại giáo tôn. Bất quá, hắn hiện tại nôn nóng, Âu Dương Minh Nguyệt cùng tiêu phàm lại hoàn toàn có thể lý giải trong lòng bọn họ không có chút nào so ứng linh trạch nhẹ nhõm. Linh lực trôi qua, đây chính là bọn họ trước mắt đụng phải nhất đại phiền toái. Những này màu ngà sữa tiểu côn trùng, tựa hồ vẫn chưa hướng bọn hắn phát động công kích, trên thực tế, lại đang không ngừng hấp thu bọn hắn linh lực trong cơ thể. Phệ linh trùng, tại Đông Bình Hoang Nguyên làm người ta sợ hãi nhất kỳ trùng dị thú bên trong, phệ linh trùng xếp tại 5 người đứng đầu bên trong, có ít người thậm chí đem phệ linh trùng xếp ở vị trí thứ nhất. Theo bọn hắn nghĩ, thành quần kết đội phệ linh trùng so với cái kia cường hãn nhất khát máu nhất độc trùng còn muốn khiến người sợ hãi loại này tiểu côn trùng cũng không thôn phệ đối thủ huyết nhục cũng không gặm ăn đối thủ gân cốt mà là cách không hấp thu đối thủ linh lực một cái phệ linh trùng mảy may cũng không đáng sợ tùy ý một tên luyện khí kỳ tiểu đệ tử cũng có thể tùy tiện đem nó diệt sát chân chính khiến nguyên anh hậu kỳ đại cao thủ đều không rét mà run chính là cái này phệ linh trùng quần cư đặc tính thường thường là số lượng hàng trăm ngàn phệ linh trùng tụ cư cùng một chỗ một khi phát hiện ngoại lai người xâm nhập liền là chen chúc mà tới không đem người xâm nhập linh lực hút khô hầu như không còn quyết không bỏ qua phệ linh trùng lực công kích cùng lực phòng ngự đều cực thấp thậm chí cơ hồ không có lực phòng ngự nhất kích tất sát nhưng chúng nó cách không hấp thu linh lực bản sự nhưng lại làm kẻ khác khó mà chống đỡ mặc kệ ngươi như thế nào gấp cố đan điền thủ ổn khí hải toàn thân linh lực hay là liên tục không ngừng bị những này tiểu côn trùng hút đi liếc nhìn lại bốn phương tám hướng tất cả đều là đám côn trùng này, hoàn toàn không nhìn thấy cuối cùng. Mặc dù ba người bọn họ đều pháp lực thâm hậu, linh lực dồi dào, còn có đại lượng linh thạch có thể không ngừng bổ sung trôi qua linh lực, nhưng vô luận như thế nào, đều không chịu nổi cái này thành ngàn hơn vạn phệ linh trùng liều mạng hấp thu. Tiêu đạo hiếu, hay là nhanh lên đem ngươi những cái kia con bọ ngựa thả ra đi. Ứng linh trẻ kêu lên, không được, tiêu phàm lắc đầu, đơn giản đáp hai chữ, nhưng không có nhiều hơn giải thích không phải hắn không chịu đem lưng sát con bọ ngựa phóng suốt đối địch, mà là lưng sát con bọ ngựa căn bản liền không nguyện ý ra, an an ổn ổn đợi tại linh thú điểm bên trong, không có chút nào muốn xông tới tác chiến ý tứ, cùng chúng nó ngày bình thường tích cực thái độ khác hẳn khác thường. Tiêu phàm có thể cảm ứng được bọn chúng e ngại, bọn chúng cũng sợ hãi, loại này có thể hấp thu đối thủ linh lực quái trùng, ai không sợ a? À. Lưng sát con bọ ngựa lại cường hắn, cũng được dựa vào linh lực đến trèo chống hành động của mình, Linh lực bị hút khô, vậy cũng chỉ có thể mặc người chém giết. Đừng nhìn những này con bọ ngựa linh trí chưa mở, cảm ứng lại cực kỳ nhạy cảm. Hết lần này tới lần khác tại cái này Đông Bình Hoang Nguyên, lòng đất từ quang lợi hại, ngay cả phi độn đều bị hạn chế, nếu không chỉ cần bay bên trên cao thiên, cấp tốc bỏ chạy, liệu tất đám côn trùng này cũng không đuổi theo kịp, bây giờ lại chỉ có thể tử chiến đến cùng. Mà lại từ mắt tình hình trước mắt đến xem, như quả không ngoài hiện cái gì kỳ tích lời nói, bọn hắn thất bại chỉ là vấn đề thời gian. Sau một khắc, một tiếng thanh thúy chim hót phóng lên tận trời, một đoàn đỏ tươi liệt diễm, từ Âu Dương Minh Nguyệt Linh thú điểm bên trong bay nhanh mà ra, đảo mắt hóa thành mấy trượng lớn nhỏ hạo dương chim, toàn thân liệt diễm hừng hực, chung quanh nhiệt độ bỗng nhiên lên cao gấp mấy lần. Âu Dương Minh Nguyệt mắt thấy chuyện gấp, liền đem Hạo Dương chim triệu hoán đi ra, hiệp đồng tác chiến. Hạo Dương chim hai cánh cổ động, từng vòng từng vòng mắt trần có thể thấy sóng nhiệt hướng bốn phía càn quét mà đi, sóng nhiệt những nơi đi qua, khét lẹt một mảnh, tất cả phệ linh trùng đều bị nhiệt độ nóng bỏng trong nháy mắt hóa thành cho tàn. Đầu này linh cầm, thình lình có hóa hình trung kỳ cảnh giới đại thành thực lực. Bất quá, hạo dương chim tham chiến, cũng không thể từ trên căn bản cải biến thế yếu. Vô luận có bao nhiêu phệ linh trùng bị hạo dương chim viêm tức thiêu chết, đều sẽ có càng nhiều phệ linh trùng từ bốn phương tám hướng chen chúc mà đến, bổ khuyết lúc trước chống chỗ. Hạo dương chim thi triển viêm tức càng lợi hại, nó linh lực trong cơ thể cũng liền chảy qua càng nhanh. Trừ phi bọn hắn có thể trong khoảng thời gian ngắn, đem cái nhìn này trông không đến liền là vô cùng vô tận phệ linh trùng toàn bộ diệt giết sạch, nếu không bất luận kẻ nào gia nhập chiến đoàn, đều chỉ là biện pháp không triệt để mà thôi. Chính đang lo lắng thời khắc, tiêu phàm bóng người bên cạnh lóe lên, hoàng đường bỗng nhiên từ linh thú điểm bên trong hiện thân mà ra. Năm đó thương kỳ cái này linh thú điểm là đặc chế, hoàng đường chẳng những có thể lấy tại linh thú điểm bên trong ngủ say. Khỏi bệnh về sau, cũng có thể tại linh thú điểm bên trong tu luyện, chỉ cần có đầy đủ linh thạch cung cấp cần thiết linh khí là được mặc dù tu luyện hiệu quả không bằng tại bên ngoài, nhưng mà cho dù đang đi đường quá trình bên trong cũng giống vậy có thể trốn ở linh thú điểm bên trong tu luyện. tổng so bạch bạch đem những thời giờ này lãng phí tốt. mấy năm thời gian quá khứ, hoàng đường chẳng những thương thế tận càng mà lại tại tiêu phàm vô số linh đan diệu dược đại bổ phía dưới tiến độ tu luyện rõ ràng so trước kia muốn tăng nhanh hơn rất nhiều. mặc dù còn tại hóa hình sơ kỳ cảnh giới, nhưng đã đạt đến tại hóa hình sơ kỳ trạng thái đỉnh phong. không lâu sau đó. Hẳn là liền có thể nếm thử đột phá hóa hình trung kỳ bình cảnh. Cho tới nay, Tiêu Phàm để hắn an tâm tại linh thú điểm bên trong tu luyện, rất ít triệu hoán hắn ra trợ chiến. Bình thường địch nhân, Tiêu Phàm mình liền đủ để đối phó, cần gì phải trì hoãn hoàng đường tu luyện. Dưới mắt, Tiêu Phàm cũng chưa triệu hoán hoàng đường, là hoàng đường mình xuất hiện. Hoàng đường ở cái kia linh thú điểm, mặc dù là Tiêu Phàm tùy thân mang theo, Tiêu Phàm lại cũng không khống chế, mà là từ hoàng đường mình khống chế, tự do xuất nhập. Tam ca, tiêu phàm mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, lúc này, hoàng đường mình chạy đến làm gì? Hoàng đường kêu lên, không phải ta muốn ra, là vật nhỏ kìm nén không được. a à, lần này, ngay cả tiêu phàm đều bị làm hồ đồ. Cái gọi là vật nhỏ, chỉ tự nhiên là hoàng đường nhi tử, thời gian mấy chục năm quá khứ, tiểu gia hỏa vẫn như cũ vẫn còn khi còn bé, đung đưa, ngây thơ chân thành, mảy may đều không có lớn lên dấu hiệu. Ngày bình thường liền cùng hoàng đường cùng một chỗ đợi tại linh thú điểm bên trong, đa số thời điểm nằm ngáy o o đối chuyện ngoại giới hoàn toàn chẳng quan tâm này sẽ vật nhỏ làm sao liền kìm nén không được rồi không đợi tiêu phàm hỏi lại vật nhỏ lông xù đầu liền từ hoàng đường tráng kiện dưới cánh tay ló ra vẫn như cố thật thà chất phác mở to nho nhỏ hai mắt mơ mơ màng màng nhìn bốn phía khi nó nhìn thấy bốn phía đếm không hết vệ linh trùng thời điểm lập tức hai mắt tỏa ánh sáng hưng phấn phun phát ra tiếng phì phì trong mũi mặt mũi tràn đầy đều là kìm nén không được cảm giác hưng phấn Nhìn thấy tiểu gia hỏa cái này nét mặt hưng phấn, Tiêu Phàm trong đầu linh quang lóe lên. Phệ Linh Trồn, Tiêu Phàm không chịu được bột miệng kêu lên, Phệ Linh Trồn chính là hoàng đường thê tử chỗ chủng tộc, cũng liền là tiểu gia hỏa mụ mụ. Theo hoàng đường nói, Lệ Thú Sơn Mạch, Phệ Linh Trồn cũng là cực kỳ hiếm thấy kỳ thú, số lượng phi thường thưa thớt, mà đồng giáp gấu cùng Phệ Linh Trồn ở giữa thông hôn thông gia, Lệ Thú Sơn Mạch đều vẫn là lần đầu. Cho nên, tiểu gia hỏa cũng là Lệ Thú Sơn Mạch bao nhiêu vạn năm qua. Duy nhất một đầu hỗn huyết kỳ thú. Về phần đến cùng có thứ gì không giống bình thường chỗ, liền ngay cả hoàng đường cũng không được biết, thậm chí ngay cả suy đoán đều không thể suy đoán. Mà đám côn trùng này, danh xưng Phệ Linh trùng, chẳng lẽ cùng Phệ Linh trồn ở giữa có thứ gì liên quan? Không cùng Tiêu Phàm nghĩ được rõ ràng, tiểu gia hỏa đã từ phụ thân trong ngực một nhảy ra, hướng về minh mông vô bờ màu ngà sữa bảy trùng thẳng tiến lên, mở ra miệng nhỏ, không ngừng từng ngụm từng ngụm hấp khí. Lúc này khiến người trợn mắt hốc mồm một màn xuất hiện. Vô số phệ linh trùng thể đồng hồ hào quang màu nhũ bạch đồng thời biến mất, trong khoảnh khắc trở nên ảm đạm vô quang, nhao nhao từ không trung rơi xuống, như vậy nằm trong lòng đất hồ giường đá cội ở giữa, Lặng lặng không nhúc nhích, tựa hồ nháy mắt liền bị diệt sát. Mà bọn chúng thể đồng hồ biến mất hào quang màu nhũ bạch, thì hội tụ thành một đạo màu ngà sữa trường hồng, hướng tiểu gia hỏa miệng bên trong bay đi, bị tiểu gia hỏa một ngụm liền nuốt vào bụng đi, hưng phấn đứng thẳng người lên, duỗi ra hai cái tay trước, vuốt mình lông xù bộ ngực, miệng bên trong phát ra hô hô kêu lên vui mừng âm thanh. hương phấn vô so. Tình hình này, hoàn toàn ngoài dữ liệu của mọi người, Âu Dương Minh Nguyệt, ứng linh trạch đều kìm lòng không đặng ngừng tay đến, nhìn hướng bên này. Những cái kia phệ linh trùng càng là trong chấp nhoáng cải biến mục tiêu, hướng tiểu gia hỏa bên này chen chúc mà tới. Tựa hồ bọn chúng đều cảm nhận được, cái này bỗng nhiên xuất hiện đồng loại phệ linh thú mới là bọn chúng chân chính tử địch, về phần tiêu phàm mấy người, bất quá là một chút sẽ giấy ruộng con mồi mà thôi, cùng con mồi khác đồng dạng, giấy ruộng không được bao lâu, liền sẽ bị hút sạch linh khí mà chết. Ngay sau đó, tiêu phàm bọn người liền thấy một trận kịch liệt linh khí thôn phệ đánh rằng co. Tiểu gia hỏa bỗng nhiên đứng thẳng người lên, toàn thân thẳng tắp, ngẩng lên thật cao lông xù đầu, hé miệng, miệng lớn hút lấy phệ linh trùng linh khí, còn cùng vừa rồi đồng dạng, số lớn phệ linh trùng đồng thời trở nên ảm đạm vô quang, nhao nhao rơi xuống nhưng mà càng nhiều phệ linh trùng trên thân hào quang màu nhũ bạch lại trở nên càng thêm chói mắt, thậm chí cả thân thể đều chướng hơi lớn hứa. Tiểu da hỏa màu vàng da trên lông cũng hiện ra một tầng màu ngà sữa vầng sáng, đồng thời không ngừng hướng bốn phía khuếch tán. Mọi người có thể cảm nhận được rõ ràng tiểu da hỏa linh lực trong cơ thể, tại đại lượng sói mòn, bị chung quanh phệ linh trùng hút tới. Trong lúc nhất thời vậy mà giữ lẫn nhau không dưới, vô luận tiêu phàm hay là Âu Dương Minh Nguyệt ứng linh trạch đều là trải qua vô số sóng to gió lớn người, thấy loại tình hình này, lập tức liền biết chuyển cơ đã xuất hiện. Lập tức mọi người riêng phần mình thi triển thần thông, hướng quay chung quanh tại tiểu gia hỏa bên người vệ linh trùng oanh sát mà đi. Chỉ cần vệ linh trùng không còn lấy bọn hắn làm mục tiêu, diệt sát những này cơ hồ không có chút nào kháng cự chi lực tiểu côn trùng, đối bọn hắn mà nói, chẳng qua là một cái nhấc tay mà thôi. Bình thường đến nói, đê giai linh trùng đều không có linh trí. Chỉ theo bản năng làm việc, Phệ linh trùng lúc trước lấy bọn hắn làm mục tiêu, tận hết sức lực, không sợ chết tổn thương, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên hướng bọn hắn vào tới, bây giờ như là đã chuyển di lực chú ý, đem tiểu gia hỏa xem như mục tiêu mới. Đối mấy người bọn họ liền sẽ không còn để ý không hỏi. Chuyện kế tiếp thực, chứng minh suy đoán của bọn hắn 10 điểm đáng tin cậy. Mặc dù số lớn số lớn phệ linh trùng bị cường lực diệt sát, những này phệ linh trùng nhưng như cố cố chấp hướng tiểu gia hỏa đánh tới, muốn cùng nó quyết nhất tử chiến đối một bên đại khai sát giới tiêu phàm bọn người, hoàn toàn nhìn như không thấy. Đi về phía trước, Âu Dương Minh Nguyệt tiện tay tế ra trí dương lôi điện, thấp giọng quát nói. Tốt, lần này, trả lời Âu Dương Minh Nguyệt chính là Hoàng Đường. Hoàng Đường tiến lên một tay lấy nhi tử bế lên, liền đặt tại trước ngực mình, sau đó bước nhanh chân, hướng về phía trước vội sông mà đi. Thế là liền hình thành loại này kỳ lạ tình hình, một đầu to lớn đồng giáp gấu. Ôm một đầu lông xù gấu nhỏ, xông vào trước nhất một bên, ba tên cao giai nhân loại tu sĩ, theo sát phía sau. Cùng thi triển thần thông, càn quét bốn phía liên tục không ngừng sông tới phệ linh trùng. Tại mênh mông vô bờ phệ linh trùng trong biển, như là một chiếc thuyền con, hướng về phương hướng Tây Bắc chậm rãi di động. Nhưng tình hình như vậy, vẫn chưa tiếp tục bao lâu. Một trận chi chi thanh âm, bỗng nhiên từ phương xa truyền đến. Mặc dù cũng không bén nhọn trói tai, lại cực kỳ rõ ràng, mỗi người đều nghe được thanh thanh sở sở. Những cái kia nguyên bản hung hãn không sợ chết, không ngừng hướng về phía trước vệ linh trùng, vừa nghe đến cái này chi chi âm thanh, lập tức liền dừng lại động tác, không còn kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên sông về phía trước chịu chết, mà là chậm rãi lui về sau lại, nhưng cũng đã lui phải quá xa, mà là tại bên ngoài hơn 10 trượng vây thành một cái cự đại vòng tròn, chỉnh chỉnh tề tề sắp hàng, đem mọi người vây quanh ở hạch tâm. Tiêu phạm Âu Dương Minh Nguyệt ứng linh trạch ba người liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt đọc được lo lắng chi ý. Rất rõ ràng, những này vệ linh trùng là có thông soái mà dưới mắt, tựa hồ là vị này thống soái muốn điều chỉnh chiến lược. Phổ thông đê Gai linh trùng không có linh trí có thể nói, nhưng trùng vương có thể sẽ có nhất định linh trí. Điểm này, bọn hắn lúc trước liền nghiệm chứng qua, đương nhiên, dù coi như là trùng vương linh trí, cùng nhân loại tu sĩ cấp cao cũng không thể so sánh, nhiều nhất là so với cái kia đê giai linh trùng muốn thông minh một chút, nhưng cũng thông minh phải sẽ không quá nhiều. Mấu chốt là phệ linh trùng số lượng quá nhiều, trùng vương chỉ cần hơi thêm điều chỉnh chiến thuật, liền sẽ đối tiêu phàm bọn người sinh ra cực lớn ảnh hưởng. Bọn hắn nhưng không có người thơ đến cho rằng dựa vào tiểu gia hỏa liền có thể khắc chế cái này số lượng hàng trăm ngàn thậm chí trăm vạn mà tính siêu cấp vệ linh trùng bầy. Tiểu gia hỏa có lẽ kế thừa mẫu thân vệ linh thiên phú, dù sao tuổi còn quá nhỏ, liền xem như trưởng thành vệ linh trồn một đầu cũng tuyệt không đủ để cùng nhiều như vậy vệ linh trùng chống lại. Chỉ cần vệ linh trùng giống như trước đây đối bọn hắn khai thác không khác biệt công kích, hậu quả chính là tai nạn tính. Nhưng mà dù là tiêu phàm bọn hắn đối vệ linh trùng vương linh trí thấp dưới đã có đầy đủ nhận biết sự đáo lâm đầu vẫn còn có chút không dám tin nhóm lớn vệ linh trùng đình chỉ công kích sau một lát không trung truyền đến thanh âm ông ông mọi người nhấc mắt nhìn đi chỉ thấy ngay phía trước xuất hiện một đám phi trùng bọn này phi trùng trên thân cũng tản ra sữa hào quang màu trắng cùng cái khác vệ linh trùng không khác nhau chút nào chỉ là hình thể muốn to lớn lớn mỗi một cái đều chừng lớn cỡ bàn tay nhỏ trong suốt cánh chim cấp tốc vung vẩy thô thô xem xét, ước chừng ngàn dư chỉ nhiều. Nhưng ánh mắt của bọn hắn, chỉ là tại bọn này cỡ lớn phệ linh trùng trên thân hơi ngừng lại, liền rời đi, đồng loạt chăm chú vào khác một vật phía trên. Đó cũng là một con côn trùng, một con cự hình linh trùng, cái này linh trùng, chừng hơn 10 trượng chi cự, thân bên trên tán phát lấy màu ngà sữa vầng sáng. Xa so phổ thông linh trùng muốn dày đặc được nhiều, cơ hồ trở thành tính thực chất vòng sáng. Trừ cái đó ra, đầu này cự trùng cùng bình thường phệ linh trùng bề ngoài cũng có được cực kỳ rõ ràng khác nhau. Cái khác phệ linh trùng, chính là côn trùng bề ngoài, đầu này cự trùng, lại càng giống là một đầu to mọng yêu thú, trắng trắng mập mập, trên thân cũng không có cánh, tại một đoàn cỡ lớn phệ linh trùng dưới hộ vệ, chậm rãi tại sa mạc bên trên ngõ nguậy, đi về phía bên này. Nếu như không phải trên người nó tán phát khí thức cùng cái khác phệ linh trùng không sai biệt lắm, tiêu phàm bọn người cơ hồ muốn đem nó ngộ nhận là một cái khác giống loài. Tại tự nhiên, mẫu trùng cùng cái khác côn trùng bề ngoài hoàn toàn khác biệt tình hình, cũng thường có phát sinh. Dù là tiêu phàm mấy người kinh lịch vô số sóng gió, giờ phút này cũng không chịu được có chút khẩn trương. Trùng vương bỗng nhiên xuất hiện, tiếp xuống, không thể nghi ngờ chính là một trận quyết chiến. Bất quá cái này trùng vương thân thể cố nhiên cực đại, thân bên trên tán phát linh áp, lại cũng không 10 điểm cường thịnh, chỉ tương đương với tam giai đại thành. Riêng lấy cảnh giới mà nói, chỉ cùng nhân loại kim đan hậu kỳ tu sĩ tương đương mấu chốt ở chỗ, nó thống soái lấy thiên quân vạn mã. Dựa theo lẽ thường, trùng vương đích thân tới tiền tuyến, ngay sau đó là toàn diện tiến công, một trận chiến phân thắng thua. Thế nhưng là, sự tình nhưng lại chưa hướng lấy bọn hắn dự liệu như thế phát triển. Trùng vương đối tiêu phàm bọn người làm như không thấy, trực tiếp tách ra bầy trùng, đi tới tiểu gia hỏa trước mặt, đỉnh đầu một vòng to lớn con mắt không ngừng chuyển động, tựa hồ tại quan sát tỉ mỉ lấy tiểu gia hỏa. Tràn đầy vương giả ngạo khí, tiêu phàm, Âu Dương Minh Nguyệt, ứng linh trạch ba người đưa mắt nhìn nhau. Quả thực không thể tin được, đầu này bản thân cảnh giới vẻn vẹn chỉ tương đương với nhân loại kim đan hậu kỳ tu sĩ trùng vương, cứ như vậy nghênh ngang đi tới trước mặt của bọn hắn, hoàn toàn đem bọn hắn xem như trong suốt chi vật. Trong lúc nhất thời, ngay cả Âu Dương Minh Nguyệt đều có chút hoài nghi, có phải là nơi nào phạm sai lầm. Đầu này trùng vương làm như thế phái, khẳng định có cạm bẫy. Kia có mình bên trên đi tìm cái chết. Lúc này đừng bảo là Âu Dương Minh Nguyệt ứng linh chạy cùng tiêu phàm, liền xem như hoàng đường vừa ra tay, đầu này trùng vương đều tuyệt không có may mắn. Phệ linh trùng vốn cũng không lấy thân thể cường hãn tăng trưởng. Bọn chúng chân chính khiến người sợ hãi chính là vô tận số lượng cùng nhanh chóng hấp thu linh khí tuyệt kỹ. Nhất định là nơi nào phạm sai lầm, chỉ có tiểu gia hỏa biểu lộ không giống bình thường, ghé vào phụ thân cự trên lòng bàn tay. Hướng về phía trước thò đầu ra, gắt gao tiếp cận cách đó không xa trùng vương trên cổ lông tóc, từng chiếc dựng đứng. Mắt nhỏ cố gắng chừng đến lớn nhất, nháy mắt đều không nháy mắt. Mọi người ở đây đều trong lòng nghi hoặc, không muốn tùy tiện xuất thủ thời khắc, Trung vương lại dẫn đầu động, nó mở ra huyết bồn đại khẩu, hướng về tiểu gia hỏa hít một hơi thật sâu, toàn thân lỏng lỏng lẻo lẻo làn ra, giống ăn no gió buồm, lập tức liền phồng lên, cũng là lộ ra mấy phân uy mãnh chi ý. Cùng lúc đó, một cỗ mắt trần có thể thấy trắng xóa linh khí, từ tiểu gia hỏa trên thân thấu thể mà ra, nhanh chóng hướng trùng vương miệng bên trong vọt tới. Tiểu gia hỏa lập tức nổi giận tê minh một tiếng, cũng mở ra miệng nhỏ, liều mạng trở về hấp khí, lập tức cũng có một cỗ màu ngà sữa linh khí, từ trùng vương thể nội lộ ra, hướng tiểu gia hỏa bay tới. Giữa hai bên, khởi động đơn đấu hình thức, bất quá rất rõ ràng, vẫn ở tại khi còn bé phệ linh thú, hoàn toàn không phải phệ linh trùng vương đối thủ. Trong chốc lát, trận này đơn đấu thiên bình liền cấp tốc hướng phệ linh trùng vương bên kia chút xuống, Tiểu gia hỏa thể nội linh khí ra tốc đổ xuống mà ra, khí tức lập tức trở nên suy yếu xuống dưới, lại còn đang tức giận tê kêu ré lấy, dốc hết toàn lực cùng Trùng Vương chống lại. Trùng Vương to mọng trên mặt, thậm chí lộ ra nhân cách hóa vẻ đắc ý. Vị này Trùng Vương có lẽ là cái kỵ sĩ, tôn trọng kỵ sĩ tinh thần, nhưng Hoàng Đường không phải kỵ sĩ, giờ này khác này, hắn chỉ là một cái phụ thân. Mắt thấy tiểu gia hỏa ngăn cản không nổi, Hoàng Đường lại cũng không lo được phải chăng có âm mưu quỷ kế gì, cổ tay khẽ đảo, đem tiểu ra hỏa giấu đến phía sau mình, lập tức thuộc đồng côn nổi lên, hét lớn một tiếng, thân thể tăng vọt, nháy mắt tăng tới hơn 10 trượng chi cao, hai tay giơ cao thuộc đồng côn, mặc kệ 3721, hướng về trùng vương một côn đập xuống. Kết quả không có bất kỳ cái gì lo lắng, trùng vương căn bản liền không nghĩ tới sẽ xuất hiện tình cảnh như vậy, ngay cả nửa phân kháng cự chi lực đều không có, phốc một tiếng, bị hoàng đường một côn đánh đến nát bét, chất lỏng văng khắp nơi, trong nháy mắt thành một đống thịt nát, trên thân linh lực ba động nháy mắt biến mất, cứ như vậy ngỏm củ tỏi. Tiểu gia hỏa bỗng nhiên từ phụ thân sau lưng chui ra, phốc phốc một tiếng, từ trùng vương nát như trong thân thể chui vào. Chỉ chốc lát, trùng vương thân thể liền cực nhanh trở nên khô cạn, tựa hồ toàn thân linh khí, đang bị nhanh chóng hấp thu. Sau một lát, to mọng lớn mập trùng vương liền thành một cỗ thây khô. Khô một tiếng, tiểu gia hỏa xé mở trùng vương thi thể ra, phọt ra, toàn thân bóng loáng tỏa sáng, khí tức phóng đại, một mặt thỏa mãn chi sắc, tựa hồ vừa mới thôn vệ cực kỳ vật đại bổ. Tiêu phàm có thể rõ ràng mà cảm ứng được, tiểu gia hỏa khí tức so sánh với lúc trước cường đại không biết bao nhiêu. Hoàng đường vội vàng một tay lấy tiểu gia hỏa ôm trầm tới. Lúc này, bỗng nhiên oanh một tiếng, vây quanh ở chung quanh bọn họ phệ linh trùng bầy, bỗng nhiên tứ tán, giống như nước thủy chiều hướng nơi xa thối lui, bao quát những cái kia hình thể viễn siêu bình thường linh trùng trùng vương vệ sĩ, cũng giống vậy xoay người chạy, không có nửa phân trần chờ do dự càng không có vì vương giả của bọn chúng tận chung mà chiến. Nhìn qua bỗng nhiên đi xa bầy trùng, mọi người lần nữa hai mặt nhìn nhau, lập tức bật cười. Trận này ác chiến đánh cho hung hiểm, lại kết thúc không hiểu thấu. Cầm thú chi biến cố bao nhiêu ư, dừng tăng cười mà thôi. Quả nhiên, nếu như nói, vệ linh trùng chi chiến, chỉ là sợ bóng sợ gió một trận, chờ bọn hắn trải qua thiên tân vạn khổ tới mục đích về sau, cuối cùng là kiến thức đến cái gì mới thật sự là hung trùng. Kia đã là một năm linh hai tháng về sau, một nhóm mấy người rốt cục đến đại sa mạc Gobi chỗ sâu nhất. Khi tiến vào Đông Bình Hoa Nguyên trước đó, cứ việc thời gian 10 điểm gấp gáp, bọn hắn hay là dốc hết toàn lực tìm kiếm hết thảy có thể tìm kiếm đạt được địa đồ, dù chỉ là một chút tàn khuyết không đầy đủ hoặc là nhiều năm trước kia còn sót lại lão cổ đồng, cũng giống vậy không buông tha. Nhưng không có một bức bản đồ, cho thấy bọn hắn trước mắt vị trí hoàn cảnh. Đủ để chứng minh, Trước đó, không có người đã từng từng tiến vào Đông Bình Hoang Nguyên sâu như vậy địa phương, hoặc là nói, mặc dù có người rất may mắn đến nơi này, lại chưa từng mang lấy phát hiện của bọn họ sống mà đi ra đi. Nếu như không phải thiên diệu tiên tử vây ở chỗ này, tiêu phàm cũng sẽ không đến. Kỳ thật, hiện tại tiêu phàm ở sâu trong nội tâm, hay là rất cảm kích Âu Dương Minh Nguyệt. Nếu Âu Dương Minh Nguyệt lúc trước không quyết định cùng hắn cùng một chỗ sông Đông Bình Hoang Nguyên lời nói, bằng hắn lực lượng một người, có phải là có thể đi đến nơi đây, thật đúng là rất có vấn đề. Thiên diệu tiên tử liền tại phía trước, nơi này đã là mục đích của bọn họ, bất quá tiêu phàm nhưng lại chưa vì vậy mà cảm thấy nhẹ nhõm, tâm tình ngược lại càng thêm nặng nề. Bởi vì hơn một năm nay đến, thiên diệu tiên tử vẫn không có chuyển qua địa phương, vẫn luôn ở lại phía trước cách đó không xa, không nhúc nhích. Loại tình hình này, chỉ có thể là thiên diệu tiên tử đã lâm vào độ sâu trong mê ngủ, lại không có chút nào khí tức tiết ra ngoài nếu như tiêu phàm chưa từng luyện hóa nàng bản mệnh châu chưa từng từng chiếm được nàng bản mệnh thiên âm chân nguyên cũng không cảm ứng được nàng tồn tại đến cùng là nguyên nhân gì làm cho thiên diệu tiên tử dạng này cơ biến trồng chất thủ đoạn vô tận hậu kỳ đại tu sĩ đều bị buộc đến mức này chí ít có một điểm là khẳng định nàng đối thủ lần này thực tế không thể coi thường nơi đây chỗ đến cùng phải hay không đông bình hoang nguyên chỗ sâu nhất không được biết nhưng đông cực từ ánh sáng cấm chế chi lực lại càng càng mạnh mẽ thậm chí ngay cả tầng trời thấp phi độn đều trở nên cực kỳ gian nan, trăm chân trùng tốc độ cũng giảm bớt rất nhiều. Ngay tại trước đó không lâu, Tiêu Phàm bọn người rốt cuộc đem sức cùng lực kiệt trăm chân trùng thu tiến vào linh thú điểm, dựa vào đôi chân của mình, từng bước một đi hướng về phía trước. Bọn hắn không thể đem trăm chân trùng chút sức lực cuối cùng đều ép ép khô, trở về thời điểm, còn muốn dựa vào những này kỳ trùng thay đi bộ đâu. Nếu thật là mệt mỏi chết ở chỗ này, trở về thời gian ít nhất phải gia tăng gấp đôi trở lên. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là bọn hắn thật có thể bình yên trở về. Tại này danh xưng thất dạ giới hoang vu nhất chỗ, độc trùng hoành hành, thật đúng là không có ai dám cam đoan mình tuyệt đối sẽ bình yên vô sự. Mấy ngày sau, tiêu phàm bọn người leo lên một cái núi hoang. Một mảnh diện tích to lớn sa mạc bồn địa, xuất hiện ở trước mắt mọi người. Cát vàng bay dương, khô giáo dị thường, tiêu phàm đáy mắt lục mang lấp lánh, thiên nhãn thần thông vận làm đến cực hạn, xuyên thấu qua minh mông cát vàng, rốt cuộc mơ hồ thấy rõ bồn địa trung ương tình hình. Một cái đất vàng lũy thành to lớn thành bảo đứng sừng sững ở đó, tràn đầy nét cổ xưa. Bất quá tiêu phàm đương nhiên minh bạch, đó cũng không phải một cái chân chính thành bảo, cũng không phải thành bảo di chỉ, mà là một cái lại một cái cao lớn đống đất, đột ngột dựng đứng tại mặt đất. Tiêu phàm ánh mắt sáng lên, lập tức có loại cảm giác đã từng quen biết. Trên địa cầu, phi châu đại thảo nguyên con mối ổ, liền cùng loại này đống đất cùng loại. Chỉ là nơi này đống đất, Rõ ràng muốn so trên địa cầu con mối ổ lớn. Không hề nghi ngờ, cái này cũng hẳn là trùng ổ, nhưng đến cùng là loại nào kỳ trùng ở, tạm thời vẫn chưa biết được. Chỉ là, cách mấy chục bên trong xa, Tiêu Phàm vẫn như cũ có thể cảm thấy một cỗ sát khí từ những cái kia đống đất bên trong lộ ra đến, có thể thấy được trong này ở côn trùng, tuyệt đối không phải hạng người lương thiện. Nhất là khiến Tiêu Phàm đau đầu chính là, những này đống đất lít nha lít nhít, một cái tiếp một cái đứng sừng sững lấy, hoàn toàn không thể đếm hết được đến cùng có bao nhiêu hắn cảm ứng được thiên diệu tiên tử khí tức, ngay tại những này đống đất chỗ sâu. Nói cách khác, thiên diệu tiên tử bây giờ tại độc trùng trong ổ. Nhưng lại không biết nàng là lúc trước bị không gian thông đạo trực tiếp đưa đến nơi đây, hay là tại đông bình hoang nguyên địa phương khác, vì muốn cùng bọn hắn tụ hợp, hướng tây bên cạnh đi đường, kết quả không cẩn thận bị khốn trụ. Mặc kệ là loại nào tình hình, muốn đem nàng từ độc trùng trong ổ vớt ra, độ khó coi là thật không tiểu. Âu Dương Minh Nguyệt sắc mặt cũng có chút nghiêm trọng, Tiêu phàm tu luyện qua thiên nhãn thần thông, Âu Dương Minh Nguyệt đồng dạng tu luyện qua, cái này bồn địa trung ương tình hình, thấy nhất thanh nhị sở. Suốt cục, tiêu phàm đem ánh mắt từ đằng xa thu hồi, rơi vào thổ ma ngẫu trên mặt. Ứng linh trạch khe khẽ hừ một tiếng, nói, ngươi muốn dùng thuật độn thổ, loại này sống mấy trăm gần ngàn năm lão quỷ, người khác chỉ cần lông mày mau nháy một chút, hắn liền có thể đoán được trong lòng của đối phương đến cùng đang suy nghĩ gì. Ừm, nhất định phải trước điều tra một chút hư thực. Tiêu phàm khẽ vuốt cằm, để thổ ma ngẫu lấy thuật độn thổ tiếp cận những cái kia đống đất cẩn thận điều tra một phen hư thực đương nhiên là thiết yếu chiến trước công tác chuẩn bị liền ba người bọn họ như thế mù quáng mà xông vào nguy hiểm hệ số thực tế quá cao nơi này đông cực từ ánh sáng cấm chế mãnh liệt như thế ngay cả tầng trời thấp phi độn đều cực kỳ phí sức cái khác trinh sát thủ đoạn chỉ sợ căn bản nhưng không dùng được thổ ma ngẫu không là vật sống hẳn là có thể đem độc trùng phát hiện nó khả năng xuống đến thấp nhất bình thường đến nói độc trùng đối vật sống sẽ càng thêm mẫn cảm một chút thường thường có máu có thịt đồ vật mới sẽ trở thành độc trùng đồ ăn ứng linh trạch nói đã dạng này vậy ta vẫn tự mình đi một chuyến đi bằng không dựa vào một bộ tàn hồn nhưng điều tra không đến thứ gì tiêu phàm có chút khom người một chút hắn vốn là có ý tứ này nhưng mà ứng linh trạch nếu như kiên quyết không chịu mạo hiểm lời nói tiêu phàm từ cũng không thể miễn cưỡng hắn ứng linh trạch lần nữa hừ một tiếng liền muốn thi triển thuật độn thổ Âu Dương Minh Nguyệt chợt nói: "Chờ một chút, tươi đẹp Việt Luân gương mặt xinh đẹp bên trên, lộ ra thần sắc nghi hoặc." Nguyên bản yên lặng bồn địa, bỗng nhiên vang lên một trận rất nhỏ sấm rền thanh âm, một cỗ đầy trời xa trần, ở phía xa bay dương mà lên, dần dần hướng bên này cuốn tới. Tại kia đầy trời xa trần bên trong, loáng thoáng có thể nhìn thấy một đạo hắc tuyến. Tiêu Phàm sớm đã sắc mặt biến hóa, hiển nhiên hắn biết kia loáng thoáng hắc tuyến rốt cuộc là thứ gì cũng không phải thần trí của hắn chi lực cùng thiên nhãn thần thông, so Âu Dương Minh Nguyệt còn cường đại hơn, mà là bởi vì, lúc đầu an tĩnh đợi tại linh thú điểm bên trong thiết bối đao lang, bỗng nhiên cực kỳ hưng phấn táo động. Tiêu phàm xuyên thấu qua lưu tại thiết bối đao lang thể nội thần hồn ấn ký, có thể mơ hồ cảm ứng được, thiết bối đao lang lần này cũng không phải là thăm dò đến đồ ăn cái chủng loại kia hưng phấn, mà là gặp đồng loại hưng phấn. Đây mới là tiêu phàm chân chính giật mình nguyên nhân, đồng loại, nếu như kia đầy trời xa trần bên trong loáng thoáng hắc tuyến, thật là thiết bối đao lang đồng loại, vậy nên ra sao cùng kinh người cùng hùng vĩ một sự kiện. Không có người so tiêu phàm càng hiểu hơn thiết bối đao lang uy lực, mặc dù hắn hai đầu thiết bối đao lang còn chỉ có tam giai tu vi, nhưng ở trong phạm vi nhỏ chém giết gần người, ngay cả tiêu phàm cũng không dám có chút chủ quan. Dù coi như có vẻ rồng giáp có thể hộ thân, cũng không khá hơn chút nào. Lấy thiết bối đao lang kia xuất thủ như gió tiến thối như điện đặc tính đến xem, mạnh hơn giáp trụ, đều tác dụng không lớn. Chỉ cần giáp trụ bên trên có một chút phòng hộ không đến địa phương, là đủ trở thành chí mạng sơ hở. Lại tinh xảo dày đặc giáp trụ, cũng không có khả năng đem mắt mũi miệng lưới cùng dưới cổ ba những mấu chốt này bộ vị bao khỏa phải kín không kẽ hở. Xuyên thấu qua những này yếu kém khâu, thiết bối đao lang có thể dễ dàng mà để trốn ở giáp trụ bên trong địch nhân chảy hết một giọt máu cuối cùng. Vẹn vẹn chỉ là hai đầu thiết bối đao lang, liền để tiêu phàm không dám khinh thường, tiêu phàm chưa hề nghĩ tới, một ngày kia, sẽ đụng phải như thế nhìn không thấy cuối thành quần kết đội thiết bối đao lang. Sau một khắc, tiêu phàm liền biết mình dự cảm không sai. Đem thiên nhãn thần thông vận chuyển đến cực hạn, hắn đã có thể mơ hồ nhìn thấy, xông vào trước nhất đầu, đúng là có màu xám sắt lưng cỡ lớn con bạo ngựa. Cái này thật sự, là một cái đến hàng vạn mà tính thiết bối đao lang bầy. Thiết bối đao lang, đến hàng vạn mà tính, hai cái này từ ngữ liền cùng một chỗ, ngay cả nhất quán chấn định tự nhiên, Thái Sơn sập trước mắt đều bất động thanh sắc tiêu chân nhân, cũng cảm thấy phía sau lưng từng đợt lạnh lẽo, có mồ hôi lạnh cuồn cuộn không tuyệt chảy ra. Đây cũng không phải là ba người bọn họ có thể chống cự. Từ thiết bối đao lang bày tốc độ di động đến xem, bọn hắn giờ phút này coi như tốc độ cao nhất rút lui, cũng đã không kịp. Độc trùng coi đây là nhà, đối đông cực từ ánh sáng cấm chế, so với bọn hắn những này kẻ ngoại lai muốn thích ứng được nhiều, đã nhiều năm như vậy tin tưởng những này độc trùng sớm đã tiến hóa ra thích ứng đông cực từ quang cấm chế thiên phú. Ở đây, phung ra hai cái chân nha tử, tuyệt đối không chạy nổi thiết bối đao lang. Tiêu phàm không do dự nữa, ống tay áo lắc một cái, mười mấy cái trận kỳ trận bàn bắn ra, nháy mắt bố thành hoa đào huyễn trận, đem ba người bọn họ thân hình triệt để che lấp xuống dưới. Thiết bối đao lang cho dù hung tàn vô so, lại cũng không là phá giải huyễn trận chuyên gia. Năm đó tiêu phàm bắt giữ những này thiết bối đao lang, dùng chính là huyễn trận chi lực. Nhiều năm qua đi, tiêu phàm tại trận pháp chi đạo, lại càng không biết so năm đó tinh thông gấp bao nhiêu lần, tin tưởng những này con bọ ngựa ứng sẽ không phải phát hiện bọn hắn. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là những này con bọ ngựa vẫn chưa là hướng về phía bọn hắn đến. Bằng không mà nói, dù coi như huyến trận thần kỳ, cũng vô cùng có khả năng bị những này thiết bối đao lang đánh bậy đánh bạ cứng rắn xông vào. Ngay sau đó, tiêu phàm bọn người liền nhẹ nhàng thở phào một cái. Còn tốt, thiết bối đao lang mục tiêu, hồ cũng không phải là bọn hắn. Theo báo cát tới gần, bị huyến trận che đậy thân hình tiêu phàm bọn người, thấy rõ ràng, một đội lại một đội thiết bối đao lang, sắp xếp 10 điểm chỉnh tề đội ngũ, từ đầy trời trong bụi đất lộ đầu ra, khí thế hung hăng hướng về bồn địa trung ương những cái kia cao lớn đống đất tiến sát mà đi. Tất cả đều là nhị giai thiết bối đao lang, thành quần kết đội, lít nha lít nhít, nhiều vô số kể. Tiêu phàm nằm mơ cũng không nghĩ tới, một ngày kia, gặp được nhiều như vậy, đến hàng vạn mà tính nhị dai trở lên thiết bối đao lang. Tại thành ngàn hơn vạn màu xám sắt nhị dai con bọ ngựa bên trong, thỉnh thoảng toát ra một cỗ càng thêm cường đại hung hãn khí tức, không hề nghi ngờ, kia là đã tiến hóa đến tam dai con bọ ngựa. Tại địa phương khác, dạng này tam dai con bọ ngựa, thậm chí có thể xưng là trùng vương. Trong đó số ít tam dai con bọ ngựa khí tức, thậm chí so tiêu phàm linh thú điểm bên trong kia hai con còn cường đại hơn mấy phân. Cường đại như thế đến không hợp thói thường trùng tộc đại quân, không biết muốn đối phó đến cùng là cái gì địch nhân ẩn thân ở huyễn trong trận tiêu phàm bọn người cũng kìm lòng không đặng bị con bọ ngựa đại quân khí thế hấp dẫn lấy nhìn không chuyển mắt chú ý tình thế tiến triển khí thế hung hăng tiến vào bồn địa về sau con bọ ngựa đại quân tiến quân tốc độ liền chậm lại nhưng túc sát chi khí lại càng thêm nặng nề một tiếng cực kỳ bén nhọn kêu to bỗng nhiên vang vọng nháy mắt vang vọng toàn bộ bồn địa trung ương ở giữa không trung vang vọng thật lâu ngay sau đó những cái kia cao lớn thổ trong đống, bắt đầu chui ra ngoài ra từng đội từng đội côn trùng. Đám côn trùng này, ngoại hình cùng lớn con kiến tương tự, chiều cao vài tấc, toàn thân ngân quang lóng lánh, phần lưng mọc ra mấy đôi thật mỏng cánh, đầu đặc biệt cực đại, hai đôi răng nanh nhô ra miệng bên ngoài, hàn lóng lánh, cho người cảm giác cực kỳ sắc bén. Cùng thiết bối đao lang đại quân đồng dạng, những này ngân sắc con kiến kỳ trùng, cũng là ngay ngắn trật tự, từ đống đất bên trong chui sau khi đi ra, một đám một đám tạo thành từng cái nho nhỏ phương trận, những này phương trận lại nhanh chóng hợp lại cùng nhau, tạo thành càng lớn phương trận. Ước chừng chưa tới nửa giờ sau, tại bồn địa trung ương, đống đất bên ngoài, liền hình thành minh mông vô bờ con kiến đại quân, kéo dài không dứt. Tại một mảnh trắng lóa tia sáng chói mắt bên trong, thỉnh thoảng lấp lánh ra một vòng vàng dòng quang trạch, càng là lóa mắt sinh huy. Những này kim sắc con kiến, hình thể ở xa ngân sắc con kiến phía trên, khí tức cũng phải cường đại hơn nhiều, cho thấy phải là con kiến trong đại quân cao dai người, cũng là đầu lĩnh bất quá, kim sắc con kiến số lượng tương đối rất ít. Từ cá thể hình thể đến xem, vàng bạc sắc con kiến muốn xa nhỏ hơn thiết bối đao lang, nhưng mà số lượng lại phải hơn rất nhiều. Kim ngân trùng, một cái thanh âm thật thấp, tại trong huyễn trận vang lên. Kim ngân trùng lại tên cự phệ trùng, hoặc là gọi cự phệ kiến. Tại thất dạ giới nổi danh nhất thập đại hung trùng bên trong, xếp hạng thứ hai, càng tại thiết bối đao lang xếp hạng phía trên. Quần cư thiết bối đao lang, tại thất dạ giới thập đại hung trùng bên trong, chỉ có thể xếp hạng thứ ba đương nhiên loại này xếp hạng cũng lại bởi vì tình huống thực tế mà có biến thành động tỷ như vô luận là thiết bối đao lang hay là cử phệ trùng cũng không nguyện ý trêu chọc lực phòng ngừa cực kém phệ linh trùng vàng bạc con kiến sở dĩ được xưng là cử phệ trùng nguyên nhân lớn nhất ngay tại ở bọn chúng không có gì không thôn phệ không gì không phá mặc kệ cỡ nào vật cứng cũng mặc kệ cỡ nào vật kỳ quái đều có thể trở thành cử phệ trùng trong bụng thức ăn ngon liền không có cái gì là cử phệ trùng không thể ăn. Trừ những cái kia bên trong chi chết ngay lập tức kỳ độc. Mà cử phệ trùng bản thân thể xác cũng cực kỳ cứng rắn, lực phòng ngự cực mạnh. Nghe nói, kim ngân trùng cùng thiết bối đao lang là tử địch, lẫn nhau ở giữa, đánh trận không ngớt. Không đem một phương khác triệt để diệt sát, liền quyết không bỏ qua. Loại tình hình này, tại tự nhiên 10 điểm phổ biến. Chỉ là cử phệ trùng cùng thiết bối đao lang tại hung trùng bên trong xếp hạng tương xứng, sức chiến đấu cũng mỗi người mỗi vẻ, chỉ cần cả hai đều là quần cư. Thường thường rất khó phân ra thắng bại, tổng phải đi qua trường kỳ thảm liệt chém giết, thắng lợi thiên bình mới sẽ từ từ hướng một phương nào nghiêng, cũng cuối cùng thu hoạch được tính áp đảo đại thắng. Từ trước mắt loại tình hình này đến xem, song phương tựa hồ hay là thế lực ngang nhau, mặc dù lần này là thiết bối đao lang chủ động hướng kim ngân trùng phát động tiến công, nhưng không thấy phải phe tấn công liền nhất định là người thắng. Tiêu phạm linh thú điểm bên trong thiết bối đao lang càng thêm hưng phấn không thôi, chỉ muốn từ linh thú điểm bên trong lao ra, gia nhập vào đồng loại trong đại quân đi, cùng Kim Ngân trùng quyết nhất tử chiến. Tiêu Phàm tự nhiên tuyệt sẽ không đưa chúng nó phóng xuất. Cái này mấy chục con thiết bối đao lang, những năm này thế nhưng là hao phí hắn không ít tâm huyết, thật vất vả mới bồi dưỡng đến hôm nay cảnh giới, lại há có thể để bọn chúng vô duyên vô cớ chết tại cùng Kim Ngân trùng hỗn chiến bên trong. Vô luận là ai, đều không tưởng được sẽ ở đây nhìn thấy như thế đông đảo nhị tam giai thiết bối đao lang còn nhìn thấy càng nhiều cự phệ trùng khó trách đông bình hoang nguyên bị liệt là thất dạ giới nổi danh nhất cấm địa một trong riêng là cái này hai bầy côn trùng nếu như ra đến đông bình hoang nguyên bên ngoài cơ hồ có thể quét ngang hết thảy chỉ ít tại đông bình quần đảo không có bất kỳ cái gì lực lượng có thể cùng chúng nó địch nổi vừa nghĩ đến đây tiêu phàm không khỏi có chút buồn cười ngẫm lại xem những năm này hắn đem ba mười mấy con thiết bối Đao Lang xem như bảo bối, thiết bối Đao Lang cũng xác thực nhiều lần kiến công, thời khắc mấu chốt, thậm chí có thể làm đòn sát thủ, Tiêu Phàm cũng có chút này kiêu ngạo, cảm thấy hao phí to lớn tâm huyết tại những này con bọ ngựa trên thân 10 điểm đáng giá, lại không nghĩ tới, một ngày kia sẽ bỗng nhiên nhìn thấy dạng này không thể nhìn thấy phần cuối thiết bối Đao Lang đại quân. Cùng chi này thiết bối Đao Lang đại quân tương đối mà nói, Tiêu Phàm nuôi dưỡng cái này ba mười mấy con con bọ ngựa, coi là thật chỉ là giọt nước trong biển cả mà thôi. Nhiều như vậy thiết bối đao lang cùng kim ngân trùng, nếu là có thể thu phục một chút nuôi dưỡng, chỉ cần trở ra nơi đây, thế nhưng là cực dai giúp đỡ. Mắt nhìn vô cùng vô tận trùng tộc đại quân, ứng linh trạch không chịu được chật chập có âm thanh. Âu Dương Minh Nguyệt không lên tiếng, chỉ coi không nghe thấy. Tiêu phàm lại khe khẽ lắc đầu, hắn cũng không phải trò cười ứng linh trạch tham lam, mới đầu hắn cũng có tâm tư như vậy. Dù sao hắn là chân chính thuần phục qua thiết bối đao lang, có kinh nghiệm thực chiến bỗng nhiên nhìn thấy dạng này nhìn không thấy cuối thiết bối đao lang đại quân, tự nhiên mà vậy sẽ có cùng loại ý nghĩ. Bất quá lập tức, tiêu phàm liền biết mình ý nghĩ không thực tế. Những này thiết bối đao lang cùng kim ngân trùng trên thân lộ ra giã tính, xa không phải hắn linh thú điểm bên trong thiết bối đao lang có thể so. Hắn thiết bối đao lang, nguyên bản là trùng vương đào thiên thu nuôi dưỡng, đào thiên thu sau khi tỏa hóa, mới chạy ra ngoài, biến thành hoang dại. Nhưng tương đối mà nói, giã tính không phải mãnh liệt như vậy, dựa theo trùng vương trên bí kíp ghi lại biện pháp có thể một lần nữa thuần hóa nơi này thiết bối đao lang không biết hoang dại bao nhiêu năm dã tính mạnh không cùng luân so dạng này thành thuộc thể hoang dại kỳ trùng muốn thuần hóa quả thực liền là không thể nào trùng vương trên bí kíp cũng nói đến nhất thanh nhị sở trừ cực thiểu số đặc biệt linh trùng bên ngoài đại đa số linh trùng muốn bị thuần hóa chỉ có thể từ khi còn nhỏ bắt đầu một khi biến thành thành thuộc thể vậy liền cơ bản không có bị thuần hóa khả năng lại nói, coi như những này thiết bối đao lang hoặc là kim ngân trùng có thể bị thuần hóa, cái kia cũng tuyệt đối không phải hắn có thể gồng gánh nổi. Đám côn trùng này, một ngày không biết muốn ăn rơi bao nhiêu đồ ăn, không cẩn thận, Tiêu Phàm mình liền vô cùng có khả năng bị những này đói điên côn trùng khi thịt khô gặm phải xương cốt không còn sót lại một chút cặn hạ. Từ nay về sau, Tiêu Phàm không làm gì, chuyên môn tới chiếu cố đám côn trùng này, cũng hoàn toàn bận không qua nổi. Cần gấp nhất chính là coi như giải quyết ăn vấn đề điều khiển cái này rất nhiều linh trùng cũng tuyệt đối không thể nào cho dù thần trí của hắn chi lực xa so phổ thông cùng giai tu sĩ phải cường đại hơn nhiều không tại rất nhiều hậu kỳ đại tu sĩ phía dưới muốn đồng thời trên sự thao túng vạn thậm chí mấy chục nghìn thiết bối đao lang vậy đơn giản chính là mơ mộng hão huyền chỉ cần một sát na hắn thần niệm chi lực liền sẽ bị ép không còn một mảnh lúc này nổi điên mà chết cho nên chân chính còn có một chút khả thi kế hoạch chính là thừa dịp trùng tộc đại quân không chú ý bao nhiêu bắt một chút linh trùng cho thiết bối đao lang khi đồ ăn. Cũng không phải hoàn toàn không có khả năng, vô luận là thành thục thể thiết bối đao lang hay là kim ngân trùng, đều là vật đại bổ, thôn vệ số lượng đủ nhiều lời nói, nói không chừng còn có thể để thiết bối đao lang lại một lần nữa tiến dai. Dựa vào thôn vệ đồng loại tiến dai, nguyên bản là rất nhiều linh trùng cùng thú tộc mau lẹ nhất chi đạo. Ngay cả tiêu phàm đều từ Âu Dương Uy cùng thiên diệu tiên tử nơi đó đạt được không tưởng được chỗ tốt, cuối cùng, kỳ thật cũng là thôn vệ đồng loại cho mình bồi bổ, kỳ trùng lực chú ý đều bỏ vào lẫn nhau trên thân, đối nơi xa ngọn núi kia mảy may đều không thèm để ý, dù coi như phát hiện tiêu phàm đám người tồn tại, chỉ sợ cũng sẽ không chia binh đến đối phó bọn hắn. Lưỡng quân trận chân đối tròn, tiền đạo ở giữa khoảng cách, chỉ có không đủ chỉ là trăm trượng. Kỳ trùng đại quân vậy mà như thế nghiêm chỉnh huấn luyện. Thật là khiến người kinh ngạc không thôi, bồn địa trung ương bầu không khí càng thêm khẩn trương, sát khí tràn ngập giữa thiên địa. Một trận bén nhọn tê minh thanh âm, phóng lên tận trời, như là xé rách kim là tầm thường. Cực kỳ chói tai, ngay sau đó, ong ong chi tiếng nổ lớn, ngân sắc thủy triều cuồn cuộn hướng về phía trước, vô số ngân sắc cử phệ trùng chấn động cánh ve. Hướng bên ngoài trăm trưởng thiết bối đao lang bay nhào mà đi. Vậy mà là cử phệ trùng chủ động hướng thiết bối đao lang phát động tiến công. Thiết bối đao lang không sợ hãi chút nào, cũng là ong ong chi tiếng nổ lớn, cánh chấn động, hướng về phía trước nghênh kích. Hơn trăm trưởng khoảng cách, khoảnh khắc liền tới trong nháy mắt, ngân sắc thủy triều cùng màu xám sắt đại quân, liền hung hăng đụng vào nhau. Tiếp chiến nháy mắt, thiết bối đao lang tựa hồ chiếm cứ toàn diện thượng phong. Dù coi như là tại dạng này rộng lớn trên chiến trường, đại binh đoàn tác chiến, thiết bối đao lang xuất thủ như điện đặc điểm, hay là phát huy phải vô cùng nhuần nhuyễn, trong nháy mắt, xông vào trước nhất bên cạnh cự phệ trùng liền bị thiết bối đao lang chém thành mấy khúc, ngân sắc chân cụt tay đứt, hướng lên bầu trời tóe bắn đi. Vừa vừa tiếp chiến, liền có vô số cử vệ trùng chết oan chết uổng. Nhưng mà sau một khắc, loại tình hình này liền bắt đầu cải biến. Càng nhiều cử vệ trùng ùa lên, cử vệ trùng đội ngũ thực tế quá mức dày đặc, cùng thiết bối đao lang tương đối mà nói, bọn chúng hình thể cũng thì nhỏ hơn nhiều. Đơn đả độc đấu, tự nhiên hoàn toàn không phải thiết bối đao lang đối thủ. Nhưng mà, tiểu cũng có tiểu nhân ưu thế, cứ việc thiết bối đao lang xuất thủ như điện, giết chóc vô tình, hay là có không ít cử vệ trùng tránh thoát thiết bối đao lang chí mạng đao phong, dán tại thiết bối đao lang trên thân, lập tức mở ra hai đôi hàn lóng lánh răng nanh, hung hăng cắn. Không gì không phá, mặc dù thiết bối đao lang giáp sát cực kỳ cứng rắn, tại linh trùng bên trong, thuộc về lực phòng hộ cực mạnh loại kia, nhưng ở cự vệ trùng hai đôi răng nanh trước mặt, thiết bối đao lang giáp sát lại phảng phất một chút từ biến thành giấy. Một trận khiến người nổi da gà nổi lên kinh khủng răng rắc âm thanh cơ hồ là đồng thời vang vọng, dù coi như là thiết bối đao lang xé rách kim ngân trùng thân thể tiếng ồn ào cũng hoàn toàn áp chế không nổi. Đây là cử phệ trùng răng nanh xé mở thiết bối đao lang giáp sát thanh âm. Theo sát phía sau vang lên, chính là thiết bối đao lang thống khổ tê minh thanh. Giao chiến không được một lát, song phương tiền đạo liền đều tổn thất nặng nề, vô số ngân sắc tàn thi, từ không trung phiêu dương mà xuống, như là dưới một trận ngân sắc mưa to, đem lưỡng quân trận trước nhuộm thành một mảnh hải dương màu bạc. Mà đếm không hết thiết bối đao lang, cũng tại cử phệ trùng sắc bén răng nanh phía dưới, đầu thân tách rời, bị trực tiếp cắn đứt cái cổ chiến đấu ngay từ đầu, liền tiến vào gai cấn trạng thái. Ai cũng không chịu lui lại nửa bước, biết rõ phía trước tử thương từng đống, phía sau côn trùng, như trước vẫn là chen chúc hướng về phía trước. Xin nhờ xin nhờ, đa tạ đa tạ. Trung tộc ở giữa chiến tranh, cực kỳ kịch liệt, nhưng là rất đơn điệu. Giết chóc, tử vong, luôn luôn tại đơn giản lặp lại, ẩn thân ở huyễn trong trận người, vẫn như cũng không chấp mắt chú ý xa xa chiến tranh. Bọn hắn không phải đối loại này không ngừng nghỉ giết chóc cảm thấy hứng thú, bọn hắn chỉ là đang chờ đợi trận chiến tranh này kết quả cuối cùng. Có lẽ, huyết chiến qua đi, hai đại trùng tộc trận doanh sẽ lưỡng bại câu thương. Mấu chốt là lưỡng bại câu thương đến loại trình độ nào. Nếu như hai bầy côn trùng trên cơ bản đều chết hết sạch, đối tiêu phàm bọn hắn đến nói, tự nhiên là lý tưởng nhất. Còn lại vì số không nhiều côn trùng, hẳn không có lực lượng lại quấy nhiễu bọn hắn tiến về bồn địa trung ương cứu thiên diệu tiên tử. Nhưng mà, Tiêu Phàm chân chính lo lắng không phải những này ngay tại liều mạng cắn xé côn trùng dựa theo tình lý đến phân tích, dạng này quy mô bầy trùng, hẳn là tồn tại trùng vương. Chân chính tứ giai trùng vương, tam giai kim ngân trùng cùng thiết bối đao lang mặc dù tương đối mà nói, số lượng rất ít, nhưng tuyệt đối số cũng không ít. Song phương riêng phần mình có hơn mấy trăm đầu nhiều, tại trên đầu của bọn nó, hẳn là còn có cao cấp hơn trùng vương tồn tại. Song phương trận doanh chỉ ít có một đầu trở lên tứ giai trùng vương lấy tiêu phàm đối thiết bối đao lang hiểu rõ, còn bọ ngựa đều đều là có đôi có cặp. Nếu như tại thiết bối đao lang trong trận doanh, tồn tại tứ giai trùng vương, như vậy chỉ ít là hai đầu, một được một cái. Kim ngân trùng trùng vương sẽ có mấy đầu, vậy liền không được biết. Trùng vương trong bí kíp, đối cựu phệ trùng ghi chép cực ít, nói không tỉ mỉ. Loại này côn trùng, mặc dù không phải thất dạ giới đặc sản, nhưng ở Nam Châu Đại Lục, tựa hồ rất ít gặp. Có lẽ tại những cái kia nổi tiếng hoang nguyên cấm địa chỗ sâu, cũng có sinh tồn, nhưng không ai thấy qua. Mặc kệ là tứ giai thiết bối Đao Lang hay là tứ giai cử phệ trùng vương, đối nhân loại tu sĩ mà nói, đều là tuyệt đối ác mộng. Lấy Tiêu Phàm dưới mắt nguyên anh trung kỳ cảnh giới, cự ly xa lấy pháp bảo công kích. Hắn có nắm chắc đối phó được hai đầu tam giai con bọ ngựa. Nếu như chém giết gần người lời nói, Tiêu Phàm cũng có nắm chắc chiến thắng, lại không có nắm chắc 100% bảo đảm tại mình không bị thương tình huống dưới toàn thắng. Cái này đã rất khủng bố hai đầu tam giai thiết bối đao lang, theo cảnh giới mà nói, vẻn vẹn chỉ tương đương với nhân loại kim đan kỳ tu sĩ mà thôi. Mà tiêu phàm chém giết gần người tuyệt kỹ, thậm chí ngay cả không ít hậu kỳ đại tu sĩ đều nhượng bộ lui binh. Không muốn cùng tranh tài, tứ giai trùng vương, kia là chính cống tương đương với nhân loại nguyên anh tu sĩ cảnh giới. Nếu như những này trùng vương nguyện ý cùng tiêu chân nhân một đôi một, mặc cho tiêu chân nhân lấy pháp bảo công kích từ xa, cũng tịnh không thế nào khiến người e ngại. Côn trùng từ trước không quen công kích từ xa, mấu chốt là không có cái kia đầu trùng vương có thể như vậy ôn nhu nhàn thục. Một khi chém giết gần người, dù coi như Tiêu Phàm có vảy rồng giáp hộ thể, cũng tất nhiên sẽ mình đầy thương tích. Lại càng không cần phải nói, bởi vì kim giao vương vảy rồng canh kim thuộc tính, phải rồng giáp ở đây căn bản liền không chịu nổi sử dụng. Ngay cả Tiêu Phàm dạng này chém giết gần người đỉnh cấp cao thủ, đều cảm thấy da đầu run lên, không có có mặc cho gì an toàn cảm giác có thể nói, những người khác có thể nghĩ không qua mọi người đều tin tưởng. Hai đại trùng tộc chiến tranh tiếp tục kéo dài, những ngày tối cao đẳng cấp trùng vương, cuối cùng sẽ lộ diện. Dưới mắt, đã có tam giai thiết bối đao lang cùng toàn thân kim chói tam giai cử vệ trùng gia nhập chiến đấu. Khiến tiêu phàm cảm thấy kinh ngạc, nơi này tam giai thiết bối đao lang, trên thân thể vẫn chưa xuất hiện từng vòng từng vòng ngân sắc quang điểm. Cùng hắn linh thú điểm bên trong hai đầu tam giai con bọ ngựa. Hơi có tranh lệch, có lẽ đây là nhân công nuôi dưỡng cùng hoang dại con bọ ngựa tự nhiên khác nhau, cả hai thôn vệ đồ ăn có chút khác biệt. Tương đối mà nói, nuôi dưỡng thiết bối đao lang khí tức càng cường đại hơn. Qua nhiều năm như vậy, tiêu phàm hao phí nhiều như vậy tinh lực đến cho thiết bối đao lang gia tăng dinh dưỡng. Luôn luôn muốn đưa đến một chút tác dụng, thời gian từng giây từng phút trôi qua, trùng tộc đại chiến càng ngày càng là thảm liệt. Mặc dù thiết bối đao lang cùng kim ngân trùng số lượng đều nhiều đến không thể đếm, mấy ngày sau, tiêu phàm cùng người vẫn là thấy rõ ràng, song phương đã đem sau cùng đội dự bị đều đầu nhập vào chiến trường đại chiến bắt đầu chuẩn bị kết thúc, đến lúc cuối cùng đội dự bị đều liều sạch sẽ về sau, trận này khoáng thế trùng chiến cũng liền không thể không kết thúc. Đến lúc đó, rất có thể không có bên thắng, nhưng mà kia lại là tiêu phàm bọn người nhất vui lòng nhìn thấy kết quả. Chỉ là, trên đời sự tình, không như ý người tám chín phần 10. Ngay tại tiêu phàm lòng tràn đầy khát vọng hai bầy côn trùng đồng quy vu tận thời khắc, hai loại hoàn toàn khác biệt âm thanh bén nhọn, đồng thời tại hai bên bầy trùng hậu phương phóng lên tận trời, vang vọng khắp nơi vừa nghe đến cái này hai tiếng rít lên, ngay tại không màng sống chết ác chiến đến cùng thiết bối đao lang cùng cự phệ trùng, đồng loạt ngừng lại, ngắn ngủi hỗn loạn về sau, đám trùng nhao nhao lui về phía sau. Tại tung hoành mấy chục bên trong trên chiến trường, vô số thiết bối đao lang cùng cự phệ trùng đã rảo cùng một chỗ, giết làm một đoàn. Dưới mắt lại nhìn cũng không nhìn đối phương một chút, phối hợp lui về sau. Không lâu sau đó, tàn dư côn trùng liền một lần nữa tách ra thành hai đại trận doanh cách xa nhau hơn trăm trượng, đối viên trận chân, từ xa nhìn lại, nguyên bản phô thiên cái địa, không thể nhìn thấy phần cuối trùng tộc đại quân, đã tổn thất 78 phần 10, còn lại côn trùng một lần nữa bảy trận, liền lộ ra thưa thất trận thế kém xa lúc trước như vậy nghiêm chỉnh hùng vĩ, khí thế bên trên cũng kém rất nhiều. Mặc dù là vô chi vô biết xuẩn vật, thời gian dài như vậy chém giết xuống tới, cũng sẽ cảm thấy mệt mỏi không chịu nổi. Lại là tiếng giết vang lên, hai bầy côn trùng đồng thời hướng hai bên tách ra, nhường ra một cái thông đạo. Trùng vương, huyễn trong trận, vang lên trầm thấp tiếng kinh hô, chỉ thấy thiết bối đao lang đại trận bên trong, hai đầu to lớn linh trùng, hiện thân mà ra. Cái này hai đầu thiết bối đao lang thân thể đặc biệt to lớn, chừng dài hơn một trượng ngắn. Trong đó một đầu, bụng viên viên, so một đầu khác càng thêm to mọng một chút, đây là trùng cái. Một đầu khác cái đầu hơi nhỏ, chính là trùng đực. Cùng đại đa số bọ ngựa đồng dạng, thư bọ ngựa so hùng bọ ngựa hình thể phải lớn hai đầu to lớn thiết bối đao lan trên thân đều lộ ra cực kỳ cường hoành khí tức dù coi như cách xa như vậy còn ẩn thân ở huyễn trong trận tiêu phàm mấy người cũng không tự chủ được cảm thấy toàn thân hàn ý hứa ra không hề nghi ngờ đây là hai đầu tứ giai trùng vương mặc dù chưa đạt tới tứ giai đại thành cảnh giới nhưng cũng đã cực kỳ hung bạo cường hãn trọn vẹn hai ba mười đầu tam giai con bọ ngựa chen trúc tại hai đầu tứ giai trùng vương bên người chúng tinh phùng nguyệt chậm rãi hướng về phía trước mà đi lại xem xét kim ngân trùng bên kia càng là làm người hít vào một ngụm khí lạnh tám đầu cử phệ trùng vương lại có tám đầu nhiều so ra mà nói cử phệ trùng vương hình thể so sánh tứ dài thiết bối đao lang muốn nhỏ rất nhiều ước chừng chỉ có dài hai thước ngắn toàn thân vàng óng ánh so vàng dòng quang trẻ còn trói mắt hơn nhưng cử phệ trùng vương số đối cánh ve lại là ngân sắc ngân quang sán lạn toàn thân trên dưới tựa như dùng nhất kim trúc thượng đẳng tỉ mỉ chế tạo thành bọn chúng bất động thời điểm càng giống là từng cái hiện đại hóa công nghệ chế phẩm. Tinh xảo hoa mỹ, đạt đến tại cực điểm, cái này tám đầu cử vệ trùng vương, đều không ngoại lệ, đều có tứ giai trùng vương khí tức. Tại hơn 100 đầu kim sắc tam giai cử vệ trùng chen trúc dưới, tách ra kim ngân trùng bầy. Hướng về phía trước mà đi, chỉ chốc lát, song phương vương giả liền càng trận mà ra, đi tới lưỡng quân trận trước, cách xa nhau mấy trượng, không hẹn mà cùng ngừng lại. Gắt gao tiếp cận đối phương, nguyên bản còn có chút huyên náo song phương bày trùng, nháy mắt đều yên tĩnh trở lại, toàn bộ chiến trường không khí, phảng phất bỗng nhiên ngưng kết. Xem ra đây là quyết chiến, ứng linh trạch thấp giọng nói, đối đây, tiêu phàm cùng Âu Dương Minh Nguyệt đều không có phản bác. Mặc dù là trùng vương, chắc hẳn linh trí còn chưa khai hóa đến hiểu được đàm phán kỹ xảo trình độ. Vì để tránh cho toàn bộ trùng quần triệt để bị tiêu diệt. Song phương vương giả quyết một trận thắng thua, ngược lại là 10 điểm hợp lý chiến lược. Chỉ bất quá, tứ giai thiết bối đao lang chỉ có hai đầu, tứ dài cự phệ trùng vương lại có tám đầu nhiều. Đê dài con bạo ngựa có thể lấy một địch nhiều. Chẳng lẽ đến dạng này cao cấp bậc, cũng như trước vẫn là có thể lấy một địch nhiều. Sự thật rất nhanh liền giải đáp bọn hắn lo nghĩ. Không có rằng co, càng không nói nhảm, quyết chiến ngay tại trong lúc lơ đáng bộc phát. Thư con bạo ngựa bỗng nhiên phát động, hướng một đầu xếp tại hàng trước nhất cự phệ trùng vương bổ nhào qua. Quả nhiên là nhanh hơn thiểm điện, ngay cả tu luyện thiên nhãn thần thông tiêu phàm đều kém chút không thấy rõ ràng thư con bọ ngựa động tác, chỉ thấy một đạo dài đến hơn một trượng màu xám sắt đau mang, trong chớp nhoáng xẹt qua hư không, nháy mắt liền tới cự vệ trùng vương đỉnh đầu. Sau đó, cánh ve bay múa, như là thuần ngân chế tạo tinh xảo cánh ve, bỗng nhiên liền đừng xoắn thành mảnh vỡ, ở giữa không trung theo gió bay múa. Đây là ở giữa không dung chậm trong chốc lát, đầu kia cự vệ trùng vương cấp tốc trốn tránh, để qua bộ vị yếu hại, bằng không bị cắt đứt liền không chỉ là cánh ve, mà là đầu của nó mặc dù là tứ giai cử phệ trùng vương đơn thuần bằng vào thân thể cũng tuyệt đối ngăn cản không nổi tứ giai con bọ ngựa chính diện cắt gọt dù là như thế bị gọt sạch ánh ve cử phệ trùng vương không có thể phi hành độ linh hoạt cùng tính cơ động đều muốn giảm bớt đi nhiều ở sau đó chém giết bên trong đầu này cử phệ trùng vương tất sẽ thành thiết bối đao lang trọng điểm tiến công mục tiêu vẫn lạc phong hiểm tăng nhiều thế nhưng cử phệ trùng vương cũng không cho không mắt thấy đồng bạn ăn thiệt thòi cái khác bảy con cử phệ trùng vương cũng không chút do so dự nhào về phía trước nháy mắt liền cùng hai đầu thiết bối đao lang chiến làm một đoàn. Thấy trùng vương đã tiếp chiến, chen trúc ở bên tam giai kỳ trùng, cũng nhao nhao bổ nhào mà trước, đao bổ miệng cắn, giết đến khó hòa giải. Mặc dù đám côn trùng này cấp bậc cao hơn, nhưng nếu luận chiến đấu thưởng thức tính, lại còn không bằng vừa rồi đại binh đoàn hỗn chiến, đây mới thực sự là khí thế hùng vĩ, cảnh tượng hùng vĩ. Ngoài dữ liệu của mọi người chính là, trùng vương ở giữa cuối cùng quyết chiến, vẫn chưa tiếp tục thời gian quá dài. Ước chừng một khắc đồng hồ trôi qua, quyết chiến liền có kết quả ba đầu cự phệ trùng vương bỏ mình, bị thiết bối đao lang triệt để cắt thành mảnh vỡ. Nhưng mà, thiết bối đao lang lại cũng không là quyết chiến bên thắng, tương phản, bọn chúng là thất bại một phương. Đầu kia giống được tứ giai thiết bối đao lang, bị cự phệ trùng vương tươi sống cắn chết rồi. Còn lại thư con bạo ngựa cũng thủ thương không nhẹ, bá lại một đạo sắt ánh đao màu xám hiện lên, đầu thứ tư cự phệ trùng vương bị hết thảy vì hai. Đây là thư con bọ ngựa ở đây phiên quyết chiến bên trong ra một chiêu cuối cùng. Đánh chết đầu này cử vệ trùng vương về sau, thư con bọ ngựa lại không trần chờ xoay người bỏ chạy. Còn lại vì số không nhiều mấy đầu tam giai con bọ ngựa, không hẹn mà cùng vì trùng vương đoạn hậu. Trong nháy mắt, thư con bọ ngựa thân thể cao lớn liền chui vào màu xám sắt con bọ ngựa trong đại quân, bị tàn dư thiết bối đao lang bao quanh bao vây lại, bảo vệ tại chính giữa vị trí. Toàn bộ thiết bối đao lang đại quân, chậm rãi hướng phía lúc đầu thối lui cử phệ trùng đại quân cũng không có đuổi theo, cầm đánh tới mức này, song phương đều đã tình trạng kiệt sức, lại không có tiếp tục tác chiến thực lực. Để lại đầy mặt đất côn trùng tàn thi, bồn địa rốt cục an yên tĩnh. Tất cả cử phệ trùng đều trở về cự hình đống đất. Đỉnh núi huyễn trận vẫn không có triệt hồi, huyễn trận bên trong cũng phi thường yên tĩnh, mỗi người đều tại nghiêm túc suy nghĩ, muốn như thế nào mới có thể đem thiên diệu tiên tử từ cự phệ trùng trong địa bàn tiếp ứng ra. Mặc dù trải qua một trận sau đại chiến, cự vệ trùng thực lực giảm mạnh vô số cấp bậc, nhưng như cũng không phải ba người bọn họ có thể cứng rắn vượt qua. Vẹn vẹn còn lại bốn đầu cự vệ trùng vương, liền khó đối phó. Đáp bạn, ta cần phải biết, kia bốn đầu cự vệ trùng vương, đến cùng tại vị trí nào. Chốc lát, tiêu phàm rốt cục mở miệng, trầm ngâm nói. Ứng linh trạch nói, dù coi như có thể vòng qua kia bốn đầu cự vệ trùng vương, cái khác cự vệ trùng, cũng khó đối phó. Tiêu phàm không có lên tiếng, bất quá nhìn ra được, hắn rất kiên trì. Ra, "Ta đi xem một chút." Ứng Linh Trạch lập tức đáp ứng. Ngay tại ứng Linh Trạch muốn xuất phát thời khắc, Tiêu Phàm bỗng nhiên nói: "Thật xin lỗi, đáp bạn, ta nghĩ tạm thời thu hồi thổ ma ngẫu." "Ngươi cái này là ý gì?" Ứng Linh Trạch thanh âm nghiêm túc. Tiêu Phàm khoát tay áo, nói: "Đáp bạn không nên hiểu lầm, ta chỉ là không nghĩ để đáp bạn đi mạo hiểm." Ứng Linh Trạch hừ lạnh một tiếng, nói: "Ngươi xác định, tại địa phương quỷ quái này, cách xa như vậy, ngươi còn có thể điều khiển gỗ này ma ngẫu?" Nếu như là tại địa phương khác, thần niệm chi lực không nhận áp chế, lấy tiêu phàm không dưới hậu kỳ đại tu sĩ thần thức, số trong vòng 10 dặm điều khiển thổ ma ngẫu, miễn cưỡng cũng có thể làm được. Nhưng ở cái này đại sa mạc Gobi khu vực trung tâm, đông cực từ quang cường đại như thế, thần niệm chi lực ly thể mấy chục trượng, đã là cực hạn. Không có người chỉ huy, thổ ma ngẫu mình nhiều nhất chỉ có thể hoàn thành đơn giản một chút nhiệm vụ. Trinh sát, định vị, phân tích, phức tạp như vậy hành vi tuyệt đối đã vượt qua thổ ma ngẫu năng lực bản thân bên ngoài. Tiêu phàm cười cười, nói, trừ chính ta, tại hạ còn có một cái dự bị nhân tuyển, ứng linh trạch gì cùng dạng người. Trong lúc sửng sốt, liền minh bạch tiêu phàm ý tứ, kinh ngạc nói. Người muốn cho quỷ linh xuất mã, đúng vậy, oán linh mặc dù vẫn còn khi còn bé, trí lực không tính quá cao, nhưng phụ thể tại thổ ma ngẫu trên thân, hoàn thành một cái nhiệm vụ trinh sát, hay là không thành vấn đề. Nói thật ra, Ứng Linh Trạch cố nhiên tự xưng nguyên thần cường đại, nhưng cũng tuyệt không dám cùng Oán Linh đồng thể. Bất kỳ tu sĩ nào nguyên thần tinh hồn, đối Oán Linh mà nói, đều là đại bổ chi vật. Cái này cũng không có thể nói đùa. Về phần Tiêu Phàm vì cái gì kiên trì muốn lấy Oán Linh thay thế Ứng Linh Trạch, tất cả mọi người không có vạch trần. Không hề nghi ngờ, tại dạng này thời khắc mấu chốt, Tiêu Phàm tình nguyện tin tưởng Oán Linh, chẳng khác nào là tin tưởng mình. Đối với Ứng Linh Trạch mà nói, lần này hành động thành công hay không? đều dâu ri hắn cùng thiên diệu tiên tử ở giữa, không có gì giao tình. Đối tiêu phàm đến nói, lại là chỉ cho phép thành công không cho phép thất bại. Cho dù Âu Dương Minh Nguyệt cùng ứng linh trạch tu vi cao hơn hắn, hành động lần này cũng nhất định phải lấy tiêu phàm làm chủ. Những người khác chỉ có thể là phối hợp hắn. Được, ứng linh trạch không thế nào do dự, cổ tay rung lên. Một khối màu đen ngọc bài trạng bảo vật nổi lên, lập tức một cỗ hắc phụ từ thổ ma ngẫu thể nội tuôn ra hiện ra, đảo mắt hóa vì một cái cao mấy tấc màu đen nguyên anh, thân thể nhoáng một cái, liền chui nhập màu đen ngọc bài bên trong, không thấy bóng dáng. Mặt này ngọc bài nhìn qua không chút nào thu hút, lộ ra đến khí thức lại là cực kỳ cường đại, rõ ràng là một kiện cực phẩm bảo vật. Bất quá lấy tiêu phàm cùng Âu Dương Minh Nguyệt ánh mắt, tự nhiên một chút liền có thể nhìn ra, đây là một kiện phụ trợ tính bảo vật. Xem ra là ứng linh trạch đã sớm vì chính mình chuẩn bị kỹ càng, lâm thời cung cấp nguyên anh cư trú bảo vật. Mắt thấy thọ nguyên sắp hết, ứng linh trạch cũng không nguyện ý thật như vậy tỏa hóa, cũng nên tìm kiếm nghĩ cách để cho mình lại sống thêm một chút thời gian. Âu Dương Minh Nguyệt nâng tay khẽ vẫy, đem ngọc bài giữ tại trong tay mình. Mất đi điều khiển thổ ma ngẫu ngơ ngác đứng ở nơi đó, không nhúc nhích. Tiêu phàm ống tay áo lắc một cái, oán linh biến thành tiểu niếp chạy ra, dính tại tiêu phàm trong ngực, chịu rụi sát, quả thực thân mật. Tiêu phàm nhẹ khẽ vuốt vuốt oán linh đầu, miệng lẩm bẩm, tựa hồ đang lấy truyền âm cùng oán linh trò chuyện trên thực tế, hai người thần thức sớm cũng đã bắt đầu giao lưu. Oán Linh đến cùng còn tại khi còn bé, tiêu phàm hướng nàng truyền đạt tin tức, tương đối mà nói, hay là hơi phức tạp chút, Oán Linh cần tìm chút thời giờ mới có thể chậm rãi lý giải. Chọn vẹn một thời gian uống cạn chung trà quá khứ, tiêu phàm cái này mới nhẹ nhàng thở một hơi, làm bộ nhéo nhéo Oán Linh trắng trắng mập mập khuôn mặt nhỏ nhắn, chỉ chỉ cách đó không xa thổ ma ngẫu, nói một tiếng đi thôi. Kỳ thật Oán Linh là hữu hình vô thể, tất cả thân mật động tác, cũng không thể tiếp xúc đến thực thể, chỉ có thể dựa vào ý niệm truyền lại. Oán linh be be kêu to vài tiếng, đảo mắt hóa thành một đoàn mây xám, đem thổ ma ngẫu bao vây lại, trong chốc lát liền không xuống mổ ma ngẫu thể nội. Sau một khắc, thổ ma ngẫu ở trên mặt đất một quyển, hóa thành một cỗ cát vàng gió lốc, chui xuống dưới đất, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Âu Dương Minh Nguyệt cùng tiêu phàm lẳng lặng đợi tại huyễn trong trận. Ngàn tỷ bên trong đồng hành, giữa bọn hắn đối thoại lại luôn rất ít, đa số thời điểm, đều là không nói một lời. Bất kỳ lần nào chờ đợi, đều là dài rằng dặc Ngắn ngủi 30 phút sau quá khứ, thổ ma ngẫu liền lần nữa tại trong huyến trận hiện thân mà ra, tiêu phàm lại phảng phất đợi đã lâu, âm thầm thở phào một cái. Mây xám lóe lên, oán linh biến thành tiểu niếp xuất hiện tại tiêu phàm trước mặt, hai người phi tốc lấy thần niệm tiến hành giao lưu, chốc lát, tiêu phàm nói. Đã xác định, thanh nhu ngay tại bồn địa trung ương, kia bốn đầu cử phệ trùng vương xào huyệt, ngay tại cách nàng ngủ đông chỗ chỗ không xa, cách xa nhau chỉ có mấy dặm xa. Âu Dương Minh Nguyệt song mi nhẹ nhàng nhau, khoảng cách gần như thế, làm cho bất luận cái gì lừa dối quá quan chiêu số đều trở thành không có khả năng. Côn trùng năng lực cảm ứng, ở xa nhân loại tu sĩ phía trên. Nếu không, lấy thiên diệu cùng huyễn ảnh phân thân thần bí, thiên diệu tiên tử đã sớm thoát khỏi đám côn trùng này, tự hành chạy thoát. Người định làm như thế nào? Âu Dương Minh Nguyệt lạnh nhạt hỏi, tại trước mắt loại tình hình này phía dưới, muốn cứu thiên diệu tiên tử, chỉ có hai con đường có thể đi. Thứ nhất chính là thần không biết quỷ không hay hỗn đi vào, đem thiên diệu tiên tử tiếp ứng ra. Hiện tại sự thật đã chứng minh, con đường này hoàn toàn không thể được. Như vậy cũng chỉ còn lại có thứ hai con đường đem tất cả cử vệ trùng đều giết sạch. Đây tuyệt đối là nằm mơ, mà lại là làm nằm mơ ban ngày. Bọn hắn dưới mắt chỉ cần tại bồn địa trung ương vừa hiện thân, sau một lát, liền sẽ trở thành cử vệ trùng trong bụng thức ăn ngon coi như vậy còn dư lại bốn đầu cử phệ trùng vương cùng bọn hắn gặp phải phệ linh trùng vương đồng giặc là ngốc manh cục cưng đần độn đưa đến trước mặt bọn hắn tới bọn hắn chỉ sợ cũng không có nắm chắc đem cái này bốn đầu trùng vương diệt sát hai loại trùng vương công kích cùng năng lực phòng ngự hoàn toàn là một cái ngang nhau cấp tại âu dương minh nguyệt xem ra lần này nghĩ cách cứu viện con đường trên thực tế đã bị chắn chết rồi lấy thông minh của nàng cơ chí cũng nghĩ không ra một cái đi hữu hiệu biện pháp tốt bất quá âu dương minh nguyệt lại cũng không nghĩ ra tiêu phàm sẽ nói lời như vậy có lẽ chúng ta có thể nghĩ một chút biện pháp để đám côn trùng này tự động tự giác thanh thanh nhu đưa ra tới tiêu chân nhân trầm ngâm chậm rãi nói nếu như âu dương minh nguyệt là địa cầu bên trên tiểu mỹ mi lúc này muốn làm cũng chỉ có hai chuyện một bên mãnh mắt trợn trắng một bên đem để tay tại tiêu phàm trên trán xác nhận hắn không có phát sốt nói mê sảng cứ việc âu dương đại trưởng lão không có làm như thế lại cũng không nhịn được khóe miệng lộ ra một tia giống như cười mà không phải cười thần sắc. Nhìn qua tiêu phàm, hy vọng hắn có thể có một cái giải thích hợp lý. Tiêu phàm lại mảy may đều không có hổ môn loạn ngữ ý tứ, thần sắc 10 điểm nghiêm túc, thấp giọng nói. Côn trùng mặc dù 10 điểm hung hãn, nhưng thần hồn của bọn nó chi lực. Lại cũng không cường đại. Điểm này, Âu Dương Minh Nguyệt cũng không phản đối, chỉ là lạnh nhạt nói. Người chẳng lẽ muốn lấy thần hồn chi lực khống chế nhiều như vậy côn trùng à? côn trùng cố nhiên đầu não đơn giản lại cũng không có nghĩa là bọn chúng rất tốt khống chế có cái thời điểm càng là đầu óc đơn giản càng là toàn cơ bắp càng là phức tạp thần hồn càng là dễ dàng khống chế bây giờ thiên diệu tiên tử bị vây ở cửa phệ trùng trùng ổ trung tâm khống chế mấy cái đê dai cửa phệ trùng căn bản liền không có nổi chút tác dụng nào trừ phi có thể khống chế kia bốn đầu cửa phệ trùng vương nhưng mà thông qua ngoại lực cứng như vậy xinh xinh đi khống chế bốn đầu cửa phệ trùng vương thần thức dù là người thần niệm chi lực mạnh hơn, cái kia cũng tuyệt đối không thể. Mấu chốt nhất một điểm ngay tại ở, người không có cách nào tới gần cự vệ trùng vương. Tiêu phàm không để ý đến Âu Dương Minh Nguyệt trong giọng nói ẩn giấu mỉa mai chi ý, rất chân thành nói. Xuyên thấu qua ngoại lực đi đồng thời khống chế bốn đầu cự vệ trùng vương, đương nhiên không có khả năng. Nhưng nếu như, có thể làm cho bọn chúng đem mồi nhử nuốt vào, vậy thì có biện pháp. Âm ma ngẫu, Âu Dương Minh Nguyệt khóe miệng mỉa mai chi ý, nháy mắt ẩn liếm không gặp, đôi mi thanh tú có chút dương lên. Lấy Âu Dương đại trưởng lão cơ trí, Tiêu Phàm đã đem lời nói được như thế minh bạch, nơi nào sẽ còn không nghĩ ra Tiêu Phàm kế hoạch. Đúng, chính là âm ma ngẫu. Âm ma ngẫu là linh quan môn linh tu luyện chế ra đến, chuyên môn khống chế thần hồn tà vật. Bây giờ lại may mắn thế nào biến thành oán linh con rối. Đương nhiên, oán linh không phải vô linh truyền thừa, vẻn vẹn chỉ là đem âm ma ngẫu xem như đồ chơi, muốn để âm ma ngẫu một lần nữa phát huy ra ban đầu công hiệu, từ không có khả năng. Chỉ bất quá, côn trùng trung quy là côn trùng, không phải thần hồn chi lực tu sĩ loài người mạnh mẽ. Dù coi như là tương đương với nhân loại nguyên anh tu sĩ tứ giai trùng vương, linh trí cũng người điểm thấp, thần hồn chi lực không mạnh. Để uy lực lớn ngã đã biến thành oán linh đồ chơi âm ma ngẫu đi khống chế nhân loại nguyên anh tu sĩ, kia là si tâm ảo tưởng, nhưng nếu như tại điều kiện thích hợp tình huống dưới, lại không phải không có khả năng khống chế lại trùng vương. Kế hoạch này nhìn qua cực kỳ hoang đường, quả thực chính là nói đùa. Thế nhưng là suy nghĩ kỹ một chút, đây cũng là tình huống trước mắt dưới, duy nhất có thể thực hiện chi đạo. Kia mồi nhử là cái gì? Âu Dương Minh Nguyệt lại nhẹ giọng hỏi. Cử phệ trùng mặc dù không có gì không thôn phệ, nhưng chúng nó thực đơn bên trong, hẳn là không bao gồm âm ma ngẫu dạng này quỷ vật. Thiết bối đao lang, tiêu phàm trả lời, như trước vẫn là như vậy lời ít mà ý nhiều. Bình thường thiết bối đao lang, kia mấy đầu cử phệ trùng vương ngay cả chính mắt cũng không sẽ nhìn một chút. Âu Dương Minh Nguyệt nhàn nhạt nhắc nhở một câu, ta biết, tiêu phàm khẽ gật đầu một cái, đáp, có thể đánh động cử vệ trùng vương, chỉ có tứ giai thiết bối đao lang. Nếu như là cái khác đẳng cấp thiết bối đao lang, chỉ có cử vệ trùng vương đời đời con cháu đi đối phó. Hiện tại vấn đề duy nhất là, thiết bối đao lang mảy may cũng không so cử vệ trùng dễ đối phó. Trên lý luận, có thể bắt lấy tứ giai thiết bối đao lang, liền có thể bắt lấy cử vệ trùng vương, cả hai độ khó cùng tính nguy hiểm, là đồng dạng, không có gì khác nhau cùng cử vệ trùng khác biệt thiết bối đao lang có một cái 10 điểm đặc biệt đặc tính loại này côn trùng đều là song sinh một được một cái tướng hài đến già nếu như trong đó một con chết rồi một cái khác cũng sống không lâu lâu trầm mặc một lát tiêu phàm hay là giải thích một chút thiết bối đao lang đặc tính âu dương minh nguyệt khuôn mặt có chút động mặc kệ nàng cỡ nào cường thế cỡ nào cao cao tại thượng trên bản chất nàng hay là nữ nhân nghe tới như thế thêm mỹ tình yêu cố sự cũng không khỏi động dung nhưng thiết bối đao lang loại này đến chết cũng không đổi tình yêu cùng tiêu phàm trước mắt muốn chuẩn bị sự tình có liên quan gì cho nên còn lại một con kia tứ dai con bọ ngựa mặc dù không có chiến tử tại chỗ nhưng ngay lúc đó liền muốn an bài giải quyết tốt hậu quả cần phải có mới thiết bối đao lang đến kế thừa vua của nó vị tiếp tục thống lĩnh toàn bộ bầy trùng dựa theo lệ cũ bị tuyển định mới trùng vương muốn thôn phệ lão trùng vương tiêu phàm thấp giọng nói đây đều là trùng vương trên bí kíp ghi lại Đào Thiên Thu năm đó thế nhưng là đem cái này thiết bối đao lang xem như lớn nhất đòn sát thủ đến nuôi dưỡng, đối thiết bối đao lang tập tính, hiểu phi thường thấu triệt. Thì tính sao, Âu Dương Minh Nguyệt nhịn không được truy vấn, tiêu phàm liền cười, tiếu dung rất nhạt, nói, ta cũng nuôi một đôi thiết bối đao lang, cấp bậc không tính thấp, có lẽ có thể tới cái vàng thao lẫn lộn, tiếp cận đầu kia trùng vương. Chỉ cần đầu kia trùng vương đối ta côn trùng không có tâm phòng bị, tin tưởng rất dễ dàng đem âm ma ngẫu trồng vào trong cơ thể của nó quả thật như thế, kế hoạch này coi như thành công hơn phân nửa. Còn lại kia bốn đầu cử vệ trùng vương, chắc hẳn sẽ đối đầu này tứ dai con bọ ngựa cảm thấy rất hứng thú, một khi cảm ứng được khí tức của nó, sẽ không chút do dự lao ra, lại quyết nhất tử chiến. Âu Dương Minh Nguyệt khóe miệng không khỏi lộ ra mỉm cười, từ tốn nói. Người cái này vô cực truyền nhân, trên thân còn mang theo cái này rất nhiều kỳ kỳ quái quái đồ vật. Thật là làm cho người không tưởng tượng được, tại Âu Dương Minh Nguyệt Minh Nguyệt ấn tượng bên trong, Vô cực môn là chính thống nhất chính đạo truyền thừa, trong môn tu sĩ cấp cao, từng cái lập thân nghiêm cẩn, làm sao lại giống tiêu phàm đồng dạng, nuôi dưỡng lấy nhiều như vậy cổ quái kỳ lạ sự vật. Tiêu phàm nhẹ nhàng cười một tiếng, thân thể nhoáng một cái. Bỗng nhiên từ trong huyến trận đi ra ngoài, thổ ma ngẫu đi sát đằng sau tại phía sau hắn. Tiêu phàm trực tiếp hướng bồn địa trung ương đi đến, mục tiêu của hắn là trên chiến trường đầy đất đều là côn trùng hài cốt. Nguyên bản vô luận là cử phệ trùng hay là thiết bối đao lang, đều đều là đại ăn hàng, chỉ cần có cơ hội, liền tuyệt sẽ không bỏ qua bất luận cái gì có thể ăn đồ ăn, lại càng không cần phải nói từ địch thi hài. Kia càng là bọn hắn thích nhất đồ vật, chỉ bất quá vừa rồi đại chiến thực tại kịch liệt, bất kỳ cái gì một đầu côn trùng, đều đằng không ra thời gian đi quét dọn chiến trường có lẽ người bên này vừa vừa mở ăn, sau một khắc liền thành cái khác côn trùng bữa ăn ngon. Tiêu phàm không thế nào phí sức, liền tìm được đầu kia tứ dai hùng con bọ ngựa hài cốt. Như vậy to lớn một đầu trùng vương, thân dài vượt qua một trượng giờ phút này còn lại hài cốt cũng không phải rất nhiều hỗn chiến bên trong còn là bị ăn hết tuyệt đại bộ phân cử phệ trùng quả nhiên không hổ là số một ăn hàng cũng may tiêu phàm chỉ cần có như thế một điểm còn lại hài cốt liền đầy đủ dựa theo trùng vương bí kíp ghi lại bí pháp tiêu phàm có nắm chắc từ những này hài cốt bên trong rút ra ra hùng con bọ ngựa tinh hoa để tứ dai thư con bọ ngựa cảm nhận được hùng con bọ ngựa khí tức chủ động hướng hắn tới gần may mắn vẫn chưa kinh động đống đất bên trong cử phệ trùng Vừa rồi trận kia ác chiến, cự vệ trùng cũng đã sức cùng lực kiệt, chỉ cần Tiêu Phàm không phải tới cửa khiêu khích, đám trùng cũng không thèm để ý. Hai ngày sau, Tiêu Phàm cùng Âu Dương Minh Nguyệt xuất hiện tại phía tây một chỗ trong sân cốc. Cùng Đông Bình Hoang Nguyên địa phương khác khác biệt, nơi này thế mà tương đối mát mẻ, là đại sa mạc Gobi bên trong hiếm thấy ẩm ướt chỗ. Thiết Bối Đao Lang đại bản doanh ngay ở chỗ này, đối Tiêu Phàm tiến hành đây hết thảy, Âu Dương Minh Nguyệt tựa hồ biểu hiện ra ý tò mò. Đối vị này hạo thiên tông đại trưởng lão mà nói, loại tình hình này cực kỳ hiếm thấy. Bất cứ lúc nào chỗ nào, Âu Dương Minh Nguyệt đầu tiên liền muốn cân nhắc đến mình cao thượng thân phận. Bất quá tại cái này dị giới tha hương, chỉ có nàng cùng tiêu phàm đồng hành, giống như cũng không cần quá giảng cứu. Từ khi tiêu phàm vì nàng chữa thương qua đi, nàng cùng tiêu phàm quan hệ trong đó, phảng phất cũng lên một chút cực kỳ biến hóa vi diệu. Dù sao kia là Âu Dương Minh Nguyệt lần đầu cùng một cái nam nhân khoảng cách gần như vậy tiếp xúc, Đồng thời còn cho phép hắn chạm đến trên người mình bộ vị nhạy cảm. Mặc dù là vì chữa thương cho nàng, sự cấp tòng quyền, nhưng loại này khoảng cách gần tiếp xúc cuối cùng vẫn là phát sinh qua. Tiêu Phàm kế hoạch áp dụng phải cực kỳ thuận lợi, Oán Linh vẫn như cũ là kế hoạch này người chấp hành. Duy chỉ có nàng có thể thao túng thổ ma ngẫu vô thanh vô tức xâm nhập đến thiết bối Đao Lang đại bản doanh khu vực Hạch Tâm, tiếp cận đầu kia tứ giai thư con bọ ngựa. Tại thổ ma ngẫu linh thú điểm bên trong, mang theo tiêu phẩm nuôi dưỡng hai đầu tam giai thiết bối đao lang. Cái này hai đầu thiết bối đao lang trên thân đều nhiễm phải từ tứ giai hùng con bọ ngựa hài cốt bên trong rút ra tinh hoa, khí tức cực kỳ nồng đậm, đủ để mê hoặc cái khác con bọ ngựa, bao quát đầu kia tứ giai thư con bọ ngựa. Trừ cái đó ra, cái này hai đầu tam giai con bọ ngựa thể nội, còn ký phụ lấy bốn cô âm ma ngẫu. Âm ma ngẫu bản thân liền là tà khí biến thành, ký phụ tại thiết bối đao lang thể nội, hoàn toàn là thần không biết quỷ không hay dù coi như là lực lượng thần thức người cực kỳ mạnh loại nguyên anh tu sĩ, cũng khó có thể phát giác, chớ đừng nói chi là linh trí thấp, chỉ có thể bằng bản năng làm việc côn trùng. Vì thận trọng lý do, tiêu phàm còn là để phân phó oán linh, để nàng tận khả năng tiếp cận đầu kia tứ dai thư con bọ ngựa, lại đem hai đầu tam dai con bọ ngựa phóng xuất. Một khi tình hình không đúng, kia liền lập tức đem hai đầu tam dai con bọ ngựa thu hồi lại, lại cái khác nghĩ cách. Cũng đừng mất cả trì lẫn chài oán linh cơ hồ hoàn mỹ chấp hành tiêu phàm kế hoạch, trực tiếp liền đem hai đầu tam giai con bọ ngựa đưa đến đầu kia tứ giai thư con bọ ngựa ở hang động. Mặc dù nơi đây đông cực từ quang cực kỳ cường đại, thổ ma ngẫu thuật độn thổ cũng nhận cực lớn áp chế, nhưng chậm rãi từ lòng đất quá khứ còn có thể làm được. Hai đầu tam giai con bọ ngựa trên thân mãnh liệt đến cực điểm khí tức, làm cho cái khác tất cả con bọ ngựa đều lặng yên đợi tại mình trong huyệt động, không có khởi sướng bất luận cái gì công kích. Sự thật chứng minh, Đào Thiên Thu trùng vương trong bí kíp ghi lại có quan hệ thiết bối đao lang đặc tính, Phi thường đáng tin cậy. Đầu kia tứ giai thư con bọ ngựa đối trên thân nhiễm lấy bạn nữ khí tức hai đầu tam giai con bọ ngựa, không có chút nào kháng cự chi ý, dễ như trở bàn tay để Oán Linh đem bốn cô âm ma ngẫu đưa vào trong cơ thể của nó. Tứ giai con bọ ngựa tinh hồn cố nhiên xa so bình thường trùng tộc phải cường đại hơn nhiều, nhưng cùng Oán Linh hoàn toàn không có bất kỳ cái gì khả năng so sánh, nhất là bị âm ma ngẫu xâm nhập thể nội, Oán Linh cơ hồ không cần tốn nhiều sức, liền đem tứ giai thư con bọ ngựa tinh hồn diệt sát đi chỉ có thể diệt sát, không thể điều khiển. Mặc dù có cổ tịch ghi chép, trời sinh quỷ linh sau trưởng thành, có được có thể khống chế người khác thần hồn quảng đại thần thông, nhưng kia cũng chỉ là truyền thuyết. Mà lại hoán linh cách trưởng thành còn kém xa lắm, không có khả năng có loại này nghịch thiên bản sự. Bất quá tiêu phàm cần, vốn là chỉ là tứ giai thư con bọ ngựa thể xác, không phải thần hồn của nó. Thả ra thổ ma ngẫu về sau, tiêu phàm cùng Âu Dương Minh Nguyệt liền tại sơn cốc một bên trên sườn núi, lặng lặng chờ. Ước chừng hai canh giờ trôi qua, thổ ma ngỗ phá đất mà lên, theo tay run một cái, từ chữ vật vòng tay bên trong bay ra một đầu to lớn côn trùng, lặng lặng nằm ở thổ ma ngỗ dưới chân, thần thái dữ tợn đáng sợ. Chính là đầu kia đã bị hồn diệt tứ dai thư con bọ ngựa, bất quá thể nội lộ ra khí tức, vẫn như cú thập phần cường đại, khiến tiêu phàm cùng Âu Dương Minh Nguyệt trong lòng đều không tự chủ được run lên. Nhìn qua đầu này to lớn linh trùng, Âu Dương Minh Nguyệt nhẹ nhàng mấp máy kiểu diễm bờ môi. Trong mắt lóe lên một vòng sáng sắc không nghĩ tới tiêu phàm cái này nghe vào cực kỳ hoang đường kế hoạch, vậy mà thật áp dụng phải thuận lợi như vậy. Việc này không nên chậm trễ, lấy được tứ giai thư con bọ ngựa thể xác, tiêu phàm cùng Âu Dương Minh Nguyệt liền là lên đường. Trở về cử vệ trùng ở bồn địa, lại là hai ngày sau, hoàng hôn, màu xám bầu trời càng thêm trở nên u ám, bồn địa bên trên âm phong trận trận, to lớn tứ giai thư con bọ ngựa lẳng lặng nằm ở bồn địa trung ương, đối mặt với kia cái này đến cái khác cao lớn đống đất thể nội lộ ra cực kỳ cuồng bạo thích sát khí lấy tiêu phàm khu trùng thuật, muốn triệt để kích phát thư con bọ ngựa thể nội ẩn chứ ngang ngược khí thức. Cũng không phải là việc khó gì, khiến người ta cảm thấy bên trên, cảm thấy đầu này con bọ ngựa thậm chí so lúc trước còn muốn càng thêm cường đại mấy phân. Đương nhiên, cái này cũng có cái thời gian hạn chế. Thiệt bối đao lang mới chết chưa lâu, lấy bí thuật còn có thể kích phát ra trong cơ thể nó khí thức cuồng bạo, một lúc sau, coi như khó mà làm được. Oán linh điều khiển thổ ma ngẫu, liền mai phục tại tứ giai con bọ ngựa thi hải phía dưới, khống chế giấu ở con bọ ngựa thể nội bốn cô âm ma ngẫu. Tiêu Phàm cùng Âu Dương Minh Nguyệt thì vẫn tại lần trước quan chiến trên đỉnh núi, bày ra huyễn trận để tránh gây nên cự phệ trùng hoài nghi. Tứ giai con bọ ngựa vừa hiện thân, toàn bộ cự phệ trùng xào huyệt lập tức liền trở nên rung động bất an. Trong lúc này, Tiêu Phàm cũng thoảng qua có mấy phân khẩn trương. Kế hoạch này cuối cùng có thể thành công hay không, liền nhìn kia bốn đầu cự phệ trùng vương có phải là sẽ mắc lừa. Vạn nhất Tiêu Phàm dự đoán sai lầm, cử phệ trùng vương cũng không hiện thân, chỉ là phái một đám tử tôn hậu bối đi ra nghinh chiến, tiêu phàm một phen khổ tâm, coi như tất cả đều uổng phí, hết thảy đều phải một lần nữa chuẩn bị. Không có động tĩnh, cử phệ trùng xào huyệt mặc dù rung động bất an, cũng không có côn trùng lao ra nghinh địch. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, tiêu phàm nội tâm, cũng một chút xíu mà trở nên càng thêm nôn nóng bất an. Mặt trời chiều ngã về Tây, bồn trên không trung cuối cùng một tia sáng cũng nhanh biến mất, sắp lâm vào triệt để đen trong bóng tối ngay tại tiêu phàm càng thêm nôn nóng thời điểm cự phệ trùng xào huyệt rốt cục có động tính một mảnh u ám dưới bầu trời xuất hiện bốn cái cự trùng thân ảnh trên lưng ngân chói cánh ve không ngừng vỗ từ xào huyệt chỗ sâu bay ra toàn thân kim quang lóng lánh tiêu phàm thở phào một hơi hắn thấy rõ ràng chính là kia bốn đầu cự phệ trùng vương bọn chúng cuối cùng vẫn là ngăn cản không nổi tứ giai con bọ ngựa dụ hoặc cùng khiêu khích khí thế hùng hổ, bổ nhào mà tới nhất là khiến tiêu phàm yên tâm chính là chỉ bốn đầu trùng vương, cũng không có cái khác tùy tùng gã sai vặt. Xem ra côn trùng thế giới cũng rất giảng cứu phong độ thân sĩ. Vương đối vương, sau đó, tiêu phàm cùng Âu Dương Minh Nguyệt việc cần phải làm liền đơn giản, chỉ cần trốn ở huyễn trong trận, thưởng thức một màn kịch là được. Trên thực tế cái này xuất diễn cũng không có gì tốt thưởng thức. Bốn đầu cử phệ trùng vương vừa thấy được tử địch đang ở trước mắt, không chút do dự, trực tiếp xông lên đến liền cắn. Thư con bạo ngựa không có nửa điểm phản kháng, nhiệm vụ của nó liền là tới nơi này để cử phệ trùng thôn phệ. Bốn đầu cử phệ trùng vương không có gặm ăn bao lâu, liền bỗng nhiên đình chỉ động tác, xoạch vài tiếng, từ thiết bối đao lang thân thể to lớn bên trên ngã rơi xuống đất, phần bụng chỉ lên trời, không nhúc nhích. Chỉ trong nháy mắt, bốn cô âm ma ngẫu hoàn thành nhiệm vụ của mình. Tốt, đại công cáo thành, ngay cả nhất quán chấn định tự nhiên, hỉ nộ không lộ tiêu phàm đều không chịu được hoan hô ra tiếng. Lúc này thu huyễn trận, bước nhanh về phía trước mặc dù vẫn chưa gặm ăn bao lâu thời gian, tứ giai thiết bối đao lang thân thể to lớn, hay là mất đi gần một nửa nhiều. Bốn đầu cử phệ trùng vương tựa hồ cộng lại cũng không có có một đầu tứ giai con bọ ngựa lớn như vậy, cái này khẩu vị thật đúng là một điểm nghiêm túc, ngạnh sinh sinh gặm được cái này rất nhiều huyết nhục. Bất quá tiêu phàm coi trọng nhất linh trùng nội đan vẫn đang. Đây chính là hắn nuôi dưỡng thiết bối đao lang ngày sau thăng cấp trọng yếu nhất vật đại bổ. Lại thêm bốn đầu cử phệ trùng vương tinh hoa, tiêu phàm tin tưởng, thiết bối đao lam hẳn là có rất lớn tỷ lệ trực tiếp bước vào tứ giai tiêu chuẩn, nếu không được, đạt đến tại tam giai cảnh giới đại thành là khẳng định không có vấn đề. Nguyên bản muốn lấy âm ma ngẫu đối phó những này tứ giai trùng vương, cơ vốn thuộc về si tâm ảo tưởng, bất quá cơ duyên xảo hợp chính là, vừa lúc đang nơi này đụng phải hai bầy linh trùng đại chiến, tử thương thảm trọng, nhất là hai đầu tứ giai con bọ ngựa chiến tử một đầu, lúc này mới cho tiêu phàm thời cơ lợi dụng. Mặc kệ là vận khí cũng tốt, cơ duyên cũng được, tổng kế hoạch thuận lợi đạt thành, làm cho tiêu phàm vui vẻ vô hạn. Tiêu phàm thần niệm khẽ động, bốn đầu ngửa mặt chỉ lên trời không nhúc nhích cự vệ trùng vương trong chớp nhoáng lật người lại, răng nhanh đóng mở, phát ra răng rắc răng rắc khủng bố thanh âm, phảng phất một lần nữa sống lại. Mặc dù lấy âm ma ngẫu khống chế bốn cỗ trùng thi làm ra tinh xảo động tác 10 điểm khó khăn, nhưng chỉ là đơn giản chung quanh đi tiến vào, vấn đề ngược lại cũng không lớn. Mời đại trưởng lão ở đây vì ta lược trận, tại hạ đi một chút sẽ trở lại. Tiêu phàm quay người đối Âu Dương Minh Nguyệt nói. Âu Dương Minh Nguyệt từ tốn nói, ta và ngươi đi vào chung, vạn nhất có cái gì dị thường, tương hỗ cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Tiêu Phàm trần chờ nói, hay là mời đại trưởng lão ở chỗ này vì tại hạ lược trận khá tốt, tung có dị thường, đại trưởng lão cũng có thể tiếp ứng tại hạ. Âu Dương Minh Nguyệt ngậm miệng lại, cái cằm có chút dương lên, lại không đưa một từ. Tiêu Phàm liền buồn bực một chút, làm sao những nữ nhân này, một cái so một cái cố chấp, ngẫm lại cũng không kỳ quái, vô luận là thiên diệu tiên tử hay là Âu Dương Minh Nguyệt, ai không phải một phái chi tôn, cao cao tại thượng, được vạn người ngưỡng mộ đại tu sĩ. Để dạng này nữ nhân như là tiểu cô nương, ngoan ngoãn nghe lời. Tiêu chân nhân còn phải luyện thêm một chút bản sự, kỳ thật hai người đều quá lo. Có bốn đầu cử vệ trùng vương tùy hành hộ giá, bọn hắn tiến vào cử vệ trùng tổ huyệt khu vực trung ương, không có gặp đến bất kỳ trở ngại nào, càng không có phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn tất cả cái khác cự vệ trùng đều ngoan ngoãn đợi tại xào huyệt của mình bên trong, không có chút nào dị động. Lấy đám côn trùng này linh trí, bọn chúng cũng quả quyết phát giác không được, giờ này khắc này. Bọn chúng trùng vương đã thành bốn cỗ khôi lỗi, điều khiển tại nhân loại tu sĩ trên tay. Một đường thông suốt, thẳng tới cự vệ trùng xào huyệt chính giữa, tại một cái tiểu thổ sơn trước mặt rừng bước, ở đây sao, Âu Dương Minh Nguyệt song nghi cao lại, hỏi, cho tới nay, mặc nàng lực lượng thần thức mạnh hơn, cũng chỉ có thể cảm nhận được bốn phía vô số cử vệ trùng khí tức. Mảy may cũng không cảm ứng được thiên diệu tiên tử thần hồn ấn ký. Mặc dù Âu Dương Minh Nguyệt đối tiêu phàm cũng không nghi ngờ, lại cũng rất muốn mắt thấy mới là thật. liền tại bên trong, chúng ta đi vào đi, tiêu phàm hít một hơi thật sâu, tay trái bấm quyết. Miệng lầm bẩm thân thể nhoáng một cái, liền tại biến mất tại chỗ không gặp, Âu Dương Minh Nguyệt theo sát phía sau, thi triển thuật độn thổ, tiến vào thổ trong lòng núi. Tiêu Phàm đem oán linh cùng thổ ma ngẫu lưu tại bên ngoài, để tùy thời khống chế kia bốn đầu cự vệ trùng vương, miễn cho xảy ra bất chắc, Tòa này thổ sơn không lớn, sau một lát, Tiêu Phàm liền tới đến trong một cái hang đá. Cái này hang đá tựa hồ cùng lòng đất một chỗ nhiệt độ cao chỗ tương liên, trong động nhiệt độ không khí rất cao, khô giáo vô so. Tiêu Phàm tự nhiên lập tức liền hiểu được, thiên diệu tiên tử vì sao lại lựa chọn cái này hang đá ẩn thân. Hết thảy trùng loại đều thích âm u ẩm ướt hoàn cảnh. Cái này hang đá âm u là đủ âm ám, lại quá khô giáo, nhiệt độ quá cao, cử phệ trùng không thích hoàn cảnh như vậy. Thiên diệu tiên tử mới lấy ở đây ẩn núp đến nay, không bị côn trùng phát hiện. Theo hang đá một mực hướng xuống, trọn vẹn một hơn trăm trượng, trong động nhiệt độ cao hơn, càng thêm khô giáo, ngay cả trong động vách đá, sờ lên đều rất phỏng tay. Lại trước tiến vào vài chục trượng, tiêu phàm nhẹ nhàng dừng bước, đáy mắt lục mang lấp lánh, thẳng tắp tiếp cận phía trước một chỗ vách đá. Nhìn qua, chỗ kia vách đá cùng trong động cái khác vách đá giống nhau như đúc nhan sắc hình thái hoàn toàn nhất trí âu dương minh nguyệt xa xa dừng lại nhàn nhạt nhìn xem bên này tiêu phàm nhẹ nhàng lắc một cái ống tay áo một cỗ không gian chi lực tuôn ra đối diện vách đá bỗng nhiên phát ra một trận gợn nước dập dờn dần dần tan biến tại vô hình lộ ra một cái bệ đá trên bệ đá một tên áo đen váy đen nữ tử ngồi xếp bằng hai mắt nhắm nghiền uyển như lão tăng nhập định không nhúc nhích chính là thiên diệu tiên tử tiêu phàm nhẹ nhàng thở phào một cái bước nhanh đến phía trước năm ngón tay như vòng từng đạo chân nguyên pháp quyết đánh vào đến thiên diệu tiên tử thể nội lấy tiêu phàm ánh mắt tự nhiên liếc thấy được đi ra thiên diệu tiên tử loại trạng thái này chính là tiến vào sâu nhất quy tức cảnh giới thân thể hết thảy khí quan đều đình chỉ hoạt động là sâu nhất trạng thái chết giả dạng này trạng thái cơ hồ có thể giấu qua tất cả địch nhân thần thức điều tra nhất là linh trí không cao thần niệm chi lực không mạnh trùng loại dù là cùng thiên diệu tiên tử gần trong gan tắc, cũng phát giác không được. Nhưng dạng này trạng thái chết giả, cũng có một chỗ tuyệt đại tệ nạn, đó chính là nếu như không có ngoại lực tỉnh lại lời nói, quy tắc người bản nhân là không cách nào tự hành thức tỉnh. Có thể nói, đây đã là nhất triệt để tìm đường sống trong chỗ chết. Thiên diệu tiên tử đem chỗ có hy vọng đều ký thác vào tiêu phàm trên thân. Tại nàng ở sâu trong nội tâm 10 điểm xác định, mặc kệ tiêu phàm ở nơi nào, cũng mặc kệ có bao nhiêu gian nan hiểm trở, đều nhất định sẽ chạy tới nơi này đến tỉnh lại nàng. Mà tiêu phàm xác thực cũng không có cô phụ nàng. Hơn 10 đạo pháp quyết đánh nhập thể nội về sau, ưm một tiếng, thiên diệu tiên tử như là đại mộng mới tỉnh, chậm rãi mở ra một đôi mắt đẹp, nhàn nhạt nhìn về phía tiêu phàm, khóe miệng nhẹ nhàng nhếch lên, lộ ra một tia cực kỳ nhạt ý cười, tựa như thâm cốc u lan, một chút xíu nở rộ ra, kiều mị đến cực điểm. Không đợi thiên diệu tiên tử mở miệng nói chuyện, tiêu phàm bỗng nhiên tiến lên hai bước, giang hai cánh tay, đem thiên diệu tiên tử mềm mại thân thể ôm tiến vào trong ngực, ôm quá chặt chẽ cũng không tiếp tục chịu buông ra. Hoàn toàn không để ý Âu Dương Minh Nguyệt ngay tại cách đó không xa nhìn xem. Thiên diệu tiên tử tự nhiên cũng nhìn thấy Âu Dương Minh Nguyệt, trắng noán gương mặt xinh đẹp bỗng nhiên hiện lên hai bôi đỏ ửng, nhưng lại chưa dãy ruộ, mặc cho tiêu phàm ôm, chốc lát, chậm rãi duỗi ra tinh xảo hai tay, cũng ôm tiêu phàm. Thật dài tiệp mau lóe lên, ánh mắt từ Âu Dương Minh Nguyệt trên mặt rời, mí mắt rủ xuống âu dương minh nguyệt lẳng lặng mà nhìn xem đây hết thảy không nhúc nhích không nói một lời chỉ bất quá lại hé mở hàm răng nhẹ khẽ cắn chặt mình kiều diễm môi dưới đại trưởng lão cắn xuống môi biên độ cực ít cơ hồ hoàn toàn nhìn không ra cũng không biết trôi qua bao lâu tiêu phàm mới buông hai cánh tay ra tại thiên diệu tiên tử gương mặt trắng nõn bên trên hôn khẽ một cái thấp giọng nói đi thôi nơi thị phi không nên ở lâu ừm um, thiên diệu tiên tử khẽ vuốt cằm nhẹ nhàng trả lời một tiếng từ đầu đến cuối cũng không hỏi qua tiêu phàm là thế nào đến nơi đây tựa hồ tiêu phàm có thể xuất hiện ở đây chính là thiên kinh địa nghĩa đương nhiên có thể bị nữ nhân của mình như thế tin tưởng vô điều kiện cũng là lớn lao vinh quang bất quá tiêu phàm xác thực xứng đáng loại này tiến nhiệm âu dương minh nguyệt xoay người rời đi từ đầu đến cuối không có cùng thiên diệu tiên tử nói qua nửa chữ Người làm sao nàng rồi bỗng nhiên tiêu phàm vang lên bên tai thiên diệu tiên tử truyền âm thanh âm ngữ khí bình thản lại mang theo chất vấn chi ý. Tiêu phàm không khỏi nở nụ cười khổ, nữ nhân giác quan thứ sáu thực tế quá mạnh, mạnh đến tiêu phàm hoàn toàn không dám tin. Cứ như vậy, hai nữ nhân ở giữa một câu đều không có trò chuyện qua, thậm chí chỉ là xa xa liếc nhau một cái, thế mà liền gây nên thiên diệu tiên tử hoài nghi. Kỳ thật có quan hệ tân lâm, cơ khinh xa, trần dương, uyển thiên thiên đám người tình huống, tiêu phàm đều từng tại trong lúc lơ đáng cho thiên diệu tiên tử nhắc qua, thiên diệu tiên tử không có bất kỳ cái gì phản ứng, tựa hồ đây hết thảy đều cùng nàng không có có liên quan gì mà bây giờ trở đối tiêu phàm cùng Âu Dương Minh Nguyệt quan hệ trong đó biểu thị đặc biệt chú ý có lẽ là bởi vì Âu Dương Minh Nguyệt thân phận địa vị cho phép không thế nào chỉ là chữa thương cho nàng chốc lát tiêu phàm hay là thành thành thật thật đáp ừm Thiên Diệu Tiên Tử nhẹ gật đầu không nói gì nữa lại nhẹ nhàng vươn tay cầm tiêu phàm tay thật giống như mới biết yêu tiểu cô nương mười ngón quấn dao chăm chú chế trụ Tiêu phàm thoảng qua sướng sở ngơ ngác một chút, thiên diệu tiên tử như thế chủ động, đây là lần đầu. Dù coi như tại Long Tuyền Thành, hai người hoàn hảo một lần kia, mặc dù cũng là thiên diệu tiên tử chủ động, nhưng tiêu phàm có thể rõ ràng cảm nhận được, cùng hiện tại là khác biệt. Một lần kia, hoặc nhiều hoặc ít còn có chút bị buộc bất đắc dĩ thành phân ở bên trong, cũng coi là sự cấp tòng quyền. Mà lại là chân chính chỉ lần này một lần, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Từ đó về sau, Thiên Diệu Tiên Tử liền khôi phục đối với hắn lãnh lãnh đạm đạm bộ dáng, hai người lại không từng thân cận qua. Nhìn dạm đồng hành, cũng may mà Tiêu Chân Nhân tốt định lực. Bất quá ngẫu nhiên lăn lộn khó ngủ lại là khó tránh khỏi. Mà bây giờ Thiên Diệu Tiên Tử lại chủ động cầm tay của hắn, một loại không giống bình thường cảm giác khác thường, nháy mắt chảy khắp Tiêu Phàm toàn thân. Từ giờ khắc này bắt đầu, hắn cùng Thiên Diệu Tiên Tử quan hệ trong đó mới xem như phát sinh biến hóa về chất. Thiên Diệu Tiên Tử từ bên trong ra ngoài, đều đem mình xem như tiêu phàm nữ nhân. Chỉ bất quá ngay sau đó, Tiêu Y Thánh liền bệnh nghề nghiệp phát tác, hạo nhiên chính khí lập tức đưa vào Thiên Diệu Tiên Tử thể nội, bắt đầu điều tra tình hình của nàng, song nghi có chút nhau. Thiên Diệu Tiên Tử mặc dù không thế nào thụ thương, thể nội chân nguyên lại tiêu hao phải cực kỳ lợi hại, đoán chừng tại cái này đại sa mạc Gobi chỗ sâu, bị vô số kỳ trùng dị thú truy sát, nàng cũng không có thời gian đả tọa điều tức, khôi phục nguyên khí tựa hồ cảm nhận được tiêu phàm lo lắng thiên diệu tiên tử nhẹ nói không sao chỉ cần phục mấy viên thuốc chính là không có thương tổn đến bản nguyên tiêu phàm khẽ vuốt cằm cũng không nói nhiều xoay tay phải lại lập tức thuốc mùi thơm khắp nơi một viên hỏa hồng đan dược bóp tại hai chỉ ở giữa đưa cho thiên diệu tiên tử thiên diệu tiên tử nhàn nhạt cười một tiếng tiếp tới ngửa cổ một cái đem đan dược nuốt xuống giữa hai người cái này liên tiếp tiểu động tác nhưng lại không biết phía trước minh nguyệt đại trưởng lão phải chăng có phát giác. Tình không nhìn dặm trường thiên một bích, nước biển xanh thẳm như là nguyên một khối to lớn phỉ thúy. Một chiếc cỡ lớn hắc ngọc tàu cao tốc, chính phi hành tại phỉ thúy eo biển trên không, hướng xa xa sắc trời đảo mau chóng đuổi theo. Tiêu phàm cùng thiên diệu tiên tử sóng vai đứng đang tàu cao tốc huyền trên đầu, đọc đã mắt hải thiên thịnh cảnh, lòng giả có chút thư sướng. Trong bất chi bất giác, đến thất giả giới đã nhiều năm, vẻn vẹn từ lôi linh đảo tiến về Đông Bình Hoang Nguyên một cái qua lại, chính là ba bốn năm. Mấy năm ở giữa, dõi mắt chỗ đến, nhìn thấy đều là tối tăm mờ mịt bầu trời, buông xuống mây xám, không khí ngột ngạt đến cực điểm. Trước mắt loại này bầu trời xanh nhìn dặm mỹ cảnh, thực tế là đã lâu. Bọn hắn lần này là tiến về Thiên Quang Thành, Thiên Quang Thành, sắc trời đảo, sắc trời biển, là một đạo đường danh giới. Sắc trời biển phía Tây, là chính đạo tông môn khống chế địa bàn, sắc trời biển lấy đông, thì là ma đạo tà tu thiên hạ. Tại thất dạ giới, chính đạo tông môn thế lực kém xa tít tắp ma đạo quỷ tu, nhiều năm qua, vì sinh tồn, chính đạo tông môn đều ngoài dự liệu đoàn kết nhất trí, cùng ma đạo quỷ tu kháng không tướng hạ. Sắc trời đảo là sắc trời biển lớn nhất hòn đảo, Thiên Quang Thành, dĩ nhiên chính là sắc trời hải vực lớn nhất thành trì. Thiên Quang Thành là một cái tự do, mở ra mậu dịch thành thị. Tại Thiên Quang Thành, không có chính ma nói khu phân, chỉ có thương gia cùng khách hàng vì giữ gìn bình thường giao dịch trật tự, Thiên Quang Thành nghiêm cấm báo thù ẩu đả. Bao nhiêu năm rồi, Thiên Quang Thành trật tự đều tương đối tốt, rất ít phát sinh ác tính vụ án, đây hết thảy đều bái Thiên Quang lão tổ ban tặng. Tên như ý nghĩa, Thiên Quang lão tổ là Thiên Quang Thành đứng đầu một thành, cũng là Thiên Quang Thành tốt đẹp trật tự trung cực người bảo vệ. Mặc kệ là chính đạo còn là ma đạo tu sĩ, bình thường đều muốn cho Thiên Quang lão tổ mấy phần mặt mũi, dù coi như là mạnh nhất mấy đại tông môn, Tùy tiện cũng không muốn đắc tội Thiên Quang lão tổ. Nguyên nhân cũng không phức tạp, mỗi một thời đại Thiên Quang lão tổ đều đều là ngộ linh kỳ tu sĩ. Từ đó có thể biết, Thiên Quang lão tổ cũng không phải là đời đời truyền lại, không có cái kia cái tông môn dám cam đoan mỗi một thời đại đều có thể xuất hiện ngộ linh kỳ tu sĩ. Ngay cả đã từng danh xưng Nam Châu đại lục chính đạo thứ nhất tông vô cực môn, cũng làm không được. Mỗi một thời đại Thiên Quang lão tổ nhất định là ngộ linh kỳ tu sĩ truy cứu nguyên nhân, ở chỗ thiên quang thành tình huống đặc biệt, bất kể là ai. Muốn đảm nhiệm thiên quang thành chủ, đều nhất định phải có mộ linh kỳ tu vi mới có thể có cường đại như vậy lực chấn nhiếp, chấn nhiếp chính ma hai đạo những cái kia đau đầu, không tại thiên quang thành nháo sự. Vì như thế, mới có thể bảo chứng thiên quang thành tự do, mở ra, trung lập mậu dịch thành thị địa vị siêu phàm. Không có khoan kim cương, liền không ôm đồ sứ sống, yếu một điểm, coi như tiếp nhận thiên quang thành chủ, cũng tuyệt đối ngồi không vững vị trí này lấy một thành chi lực, ngạnh sinh sinh đem chính ma hai đạo ngăn cách ra, bãi binh ngừng chiến nhiều năm. Không có một thân bản lĩnh thật sự, sớm đã bị ăn đến xương cốt không còn sót lại một chút cặn dưới. Thất dạ giới chính ma hai đạo xung đột, xa so toa ma giới Nam Châu Đại Lục muốn tấp nập được nhiều, qua nhiều năm như vậy. Lẫn nhau ở giữa đánh trận, cơ hồ liền không có hoàn toàn lắng lại qua. Khác nhau chỉ để ý xung đột quy mô, nhưng ở sắc trời biển hải vực, từ đầu đến cuối đều là bình thản, chính ma hai đạo muốn giao chiến cũng tránh đi sắc trời biển tại địa phương khác đánh cũng là không hoàn toàn là bởi vì thiên quang lão tổ trấn nhiếp mà là vô luận chính đạo còn là ma đạo đều cần như thế một hai nơi trung lập khu vực tồn tại tốt trao đổi lẫn nhau cần vật liệu cùng những vật khác có đôi khi song phương giao chiến muốn ngưng chiến giảng hòa đàm phán địa điểm cũng tuyển tại thiên quang thành tiêu phàm cùng thiên diệu tiên tử chạy tới thiên quang thành thì là bởi vì quẻ tượng chỉ dẫn một năm trước Tiêu Phàm, Thiên Diệu Tiên tử, Âu Dương Minh Nguyệt cùng thần toán tử ứng linh trạch suốt cuộc cùng cái khác đồng bạn tụ họp, mỗi người đều hoặc nhiều hoặc ít thụ chút tổn thương, cũng may đều chưa từng tổn thương tại yếu hại, an dưỡng điều tức mấy tháng, cơ bản đều khôi phục đỉnh phong thời kỳ tiêu chuẩn. Lúc này, có một tên y thánh đồng hành chỗ tốt liền nổi bật ra. Tại an dưỡng điều tức mấy tháng này bên trong, Thiên Diệu Tiên tử không còn cùng Tiêu Phàm ở riêng, mà là cùng cái khác song tu bạn nữ đồng dạng, công nhiên ở cùng một chỗ, song túc song phi thiên diệu tiên tử cũng thay đổi trước kia đối tiêu phàm cự tri ở ngoài ngàn dặm lạnh lùng, chân chính đem mình xem như tiêu phàm bạn lữ, thỉnh thoảng trung phó vu sơn, tận hưởng cá nước thân mật. Đối với tiêu phàm đến nói, đây tuyệt đối là không tưởng được đại thu hoạch. Mấy tháng về sau, mọi người rốt cuộc an dưỡng điều thức hoàn tất, ngũ hành thần toán góp đủ, cùng một chỗ xem bói. Quẻ tượng biểu hiện, chạm tiếp theo mục đích, tại thiên quang thành. Thế là liền hướng thiên quang thành chạy đến trước mắt tiêu phàm cùng thiên diệu tiên tử cưỡi chiếc này màu đen thuyền ngọc chính là thiên quang thành giao thông công cộng tàu cao tốc tại sắc trời trên biển qua lại sắc trời biển mặc dù chưa nói tới cỡ nào rộng lớn vô ngần ngựa khí phi hành cũng có chút hao tổn tốn thời gian cùng tinh lực loại này cỡ lớn tàu cao tốc như là địa cầu lên phi cơ xe lửa bất kể là ai chỉ cần trả tiền liền có thể cưỡi tiêu phàm hai người cưỡi chính là tốc độ phi hành nhất nhanh cưỡi thoải mái dễ chịu độ cao nhất đầu cùng tàu cao tốc tự nhiên giá tiền cũng là cực quý tu sĩ tầm thường thanh toán khoản này linh thạch, thật đúng là có chút đau lòng. Cho nên chiếc này màu đen tàu cao tốc bên trên ngồi 30 dư vị khách nhân, đều là có phần có thân gia nhân vật như bức, cấp bậc thấp nhất cũng là trong kim đan kỳ trở lên, đa số là kim đan hậu kỳ cùng nguyên anh sơ kỳ tu vi. Tiêu phàm cùng thiên diệu tiên tử liền đem tu vi của mình, áp chế ở nguyên anh sơ kỳ tả hữu. Ngày thường hành tàu giang hồ, dạng này cảnh giới đã đầy đủ chấn nhiếp tiêu nhỏ, không dám sinh sự từ việc không đâu, nhưng lại không đến mức quá trương dương, phi thường phù hợp. Một đường đi tới, cơ hồ không có gặp được phiền toái gì, thuận lợi cực kỳ. Chỉ có tiêu phàm hai người ngồi ở này chiếc tàu cao tốc bên trên, Âu Dương Minh Nguyệt, đại lãnh chúa bọn người, phân biệt cưỡi cái khác tàu cao tốc. Đây cũng là đề bên trong phải có chi ý, nhiều như vậy dị giới tu sĩ cấp cao giả trang thất giả giới tu sĩ hành động, hay là tận lực không muốn tụ cùng một chỗ tốt, mặc dù thiên diệu tiên tử truyền thụ cho dịch dung bí thuật thần bí khó lường, mục tiêu quá lớn vẫn như cũ dễ dàng lộ hãm chia ra hành động, có thể giảm mạnh bại lộ khả năng. Nếu thật là một hai người bị thất dạ giới bản thổ tu sĩ nhìn thấu, những người khác còn có thể nghĩ biện pháp cứu viện. Một nhóm người người đều là kinh nghiệm phong phú giang hồ lão điểu, dạng này thường thức tự nhiên đều là có được. Liệt liệt trong gió biển, thiên diệu tiên tử váy áo tung bay, đẹp không sao tả xiết, từ bóng lưng của nàng nhìn, mấy tháng này tựa hồ thoảng qua mượt mà ba phân, càng thêm hiển lộ rõ ràng ra thành thục thiếu phụ mê người phong vận dù coi như là tu vi tinh thâm hậu kỳ đại tu sĩ, trước hôn nhân cùng cưới sau khác nhau hay là có một chút. Thời tiết sáng sủa, phong cảnh tươi đẹp, đa số khách nhân đều không có đợi tại gian phòng của mình, mà là ngồi tại trong khoang thuyền, hoặc tự uống uống một mình, hoặc xì xào bàn tán, hoặc cao đàm khoát luận, ngược lại là một phái bình an hy thả thịnh thế bộ dáng. Bất quá bọn hắn lời đàm luận đề, phần lớn cùng đã bắt đầu giao diện đại chiến có quan hệ. Từ bọn hắn đàm trong lời nói, tiêu phàm hai người biết được, giao diện thông đạo như trước vẫn là đơn hướng, trương tập không ít trận pháp tông sư, hết ngày dài lại đêm thâu bảy trận, tranh thủ trong thời gian ngắn nhất, đem đơn hướng thông nói biến thành song hướng thông nói. trước mắt tại toa ma giới bên kia chiến cuộc như thế nào, thất dạ giới không người biết được, chỉ có thể bằng suy đoán. nhưng trước mắt không gian thông đạo vẫn vận hành bình thường, không có bị phá hủy, chỉ ít có thể nói rõ không gian thông đạo bên kia bãi các trận địa vẫn như cũ một mực khống chế tại thất giả giới đại quân trong tay, toa ma giới các tu sĩ cũng không thể phản công tới. Mà tại cái này ngắn ngủi trong vòng mấy năm, thất giả giới đã liên tục chiêu mộ ba nhóm đại quân, liên tục không ngừng mang đến toa ma giới, lấy tiến một bước mở rộng ưu thế. Trong đó mấy tên ma tu, đều ma quyền sát trưởng, hưng phấn không hiểu, nhao nhao biểu thị, lần này tại thiên quang thành đổi được mình cần thiết vật liệu, luyện chế ra lớn uy lực pháp bảo về sau, liền muốn theo quân xuất trinh, tiến về toa ma giới đại chiến một trận, hung hăng phát một phen phát tài, nói không chừng có có thể được tu sĩ cấp cao thưởng thức, khiến tiến giai cơ sẽ gia tăng thật lớn. Theo bọn hắn nghĩ, đánh trận mới là mau lẹ nhất làm giàu chi đạo, cũng là trở nên nổi bật nhanh nhất đường tắt. Cái này giao diện, từ xưa tới nay, vẫn luôn ở vào trạng thái chiến tranh, bọn hắn chiến tranh ý thức, nhưng so Nam Châu đại lục tu chân giới phải mạnh mẽ phải nhiều. Tin tức như vậy, tiêu phàm bọn hắn mấy tháng trước liền nghe tới không ít, cũng tịnh không 10 điểm để ý mặc dù thất dạ giới đủ cường đại mà lại là có chuẩn bị mà chiến đánh đòn phủ đầu nhưng toa ma giới bên kia cũng không phải mặc người nắm quả hồng mềm trận đại chiến này vừa mới bắt đầu còn có đánh tiêu phàm không phải chiến tranh cuồng nhân nhưng người ta nhất định phải đánh lại cũng sẽ không phòng thủ mà không chiến chân chính để hắn cùng thiên diệu tiên tử đều có phần cảm thấy hứng thú là mấy tên ma người ngẫu nhiên trò chuyện lên một đề tài cái này mấy tên ma trên thân người khí thức giống nhau rất rõ ràng là đến từ cùng một chủng tộc tu vi cao nhất có nguyên anh trung kỳ cảnh giới, thấp nhất cũng có kim đan hậu kỳ, tựa hồ là cùng một môn phái hoặc là gia tộc tu sĩ. Tên kia nguyên anh trung kỳ tu sĩ, ngược lại là uy nghiêm nặng nề, mười phần thận trọng, lời nói không nhiều, ngồi ở chỗ đó, chỉ là ngẫu nhiên nâng chung trà lên uống một ngụm. Nhưng một tên trẻ tuổi kim đan hậu kỳ tu sĩ, tựa hồ là hắn trực hệ vãn bối, lại là cái hoạt bát tính tình. Ngũ thúc, nghe nói, thủy tổ thánh địa lại khác thường tượng phát sinh. Kim Đan hậu kỳ tu sĩ nhìn về phía Nguyên Anh trung kỳ ma nhân, có chút hưng phấn nói: "Ồ, ngươi nghe ai nói?" Nguyên bản uy nghiêm nặng nề Nguyên Anh trung kỳ ma nhân, vội vã đặt chén trà xuống, kinh ngạc hỏi. Cái khác mấy tên ma nhân cũng đều dựng thẳng lên lỗ tai, trên mặt lộ ra lại là ngạc nhiên lại là thần sắc hưng phấn. "Hắc hắc, tất cả mọi người nói như vậy, bọn hắn nói, thủy tổ thánh địa lần này gì tượng, cùng mấy vạn năm trước một lần kia giống nhau như đúc." khả năng thủy tổ đại nhân muốn tự mình giáng lâm chúng ta thất dạ giới. Kim đàn hậu kỳ tu sĩ kìm lòng không đặng thấp giọng thần thần bí bí nói, thậm chí còn nhịn không được nhìn chung quanh, tựa hồ sợ bị người khác nghe tới. Nói bậy, Nguyên Anh Trung Kỳ ma người nhất thời sầm mặt lại, trách mắng. Đúng vậy a à, thất lang, cái này làm sao có thể? Thủy tổ đại nhân thế nhưng là trời sinh thánh linh, sớm đã phi thăng lên giới, làm sao có thể tự mình giáng lâm? Mặc dù thủy tổ đại nhân thần thông cái thế, nhưng cái này giao diện chi lực đối thánh linh áp chế cũng là không như bình thường liền xem như mấy vạn năm trước một lần kia cũng vẻn vẹn chỉ là thủy tổ đại nhân một sợi phân thần hàng thế tự mình giáng lâm giao diện chi lực tuyệt đối vượt qua không được ngươi hay là không muốn nghe người khác nói hưu nói vượt bảo sao hay vậy một tên khác nguyên anh sơ kỳ ma nhân cũng nói mặt mũi tràn đầy xem thường tiêu phàm cùng thiên diệu tiên tử liếc nhau trong mắt đồng thời cực nhanh hiện lên một vòng vẻ ngưng trọng Audio điện tử võ tấn bền Thiên quang thành quy mô không nhỏ, lại cũng không lộ ra như thế nào hùng vĩ hùng vĩ. Tòa này nổi tiếng bên ngoài thành trì, tường thành ra ngoài ý định thấp bé, thậm chí còn không như thoi đưa ma giới vắng vẻ ma diễm thành. Thành trì trên không, theo thường lệ có cấm bay cấm chế, nhưng vừa nhìn liền biết chỉ là ý tứ một chút, kim đan kỳ tu sĩ liền có thể tùy tiện xé rách cấm chế này, phá không mà đi. Trong thành khắp nơi là nhà cao tầng, lần thứ chất so, Tại không trung từ xa nhìn lại, phố lớn ngõ nhỏ bên trong người đến người đi, phi thường náo nhiệt, cả tòa thành thị đều lộ ra một cỗ hiện đại khí tức, thương nghiệp không khí cực kỳ nồng hậu dày đặc. Cái này vốn là một cái mậu dịch tự do thành thị. Tiêu Phàm bỗng nhiên nhẹ nhàng cảm khái một câu, tòa thành thị này, cho hắn hết sức quen thuộc thậm chí là cảm giác thân cận. Đến dị thế giới lâu như vậy, thiên quang thành là cùng địa cầu thành phố lớn nhất tương tự dị giới thành trì. Thiên Diệu Tiên Tử ngẩng thanh tú vũ mị gương mặt cảm thấy kinh ngạc giò xét hắn một chút, tựa hồ có chút không rõ, tiêu phàm đến cùng tại cảm khái cái gì. Tiêu phàm chỉ là cười cười, đưa tay vuốt vuốt nàng tóc dài đen nhánh. Sau một canh giờ, hắc ngọc tàu cao tốc rốt cuộc đến thiên quang thành, tại một ngọn núi cao bên trên ngừng lại, những khách nhân đi xuống tàu cao tốc, riêng phần mình lái độn quang, hướng phương hướng khác nhau bay đi. Thiên quang thành mặc dù là mậu dịch tự do thành thị, nhưng trong thành hay là một cách tự nhiên chia mấy cái khu vực. Thành Tây là tu sĩ chính đạo khu tụ tập, đông thành thì là ma đạo quỷ tu khu tụ tập, hai thành chỗ giao giới, thì là mảng lớn phường thị cùng cửa hàng, cùng một chút cần thiết công cộng công trình. Thành chủ thiên quang lão tổ phủ đệ, cũng ở trong thành khu, mà lại là tại thành trì trên đường trục trung tâm, kịch bên trong xây lên, biểu hiện lão tổ đối với người nào đều là đối xử như nhau, công bằng. Ngày bình thường, tu sĩ chính đạo tại thành tây phường thị ra vào, ma đạo quỷ tu thì tại đông thành đi dạo. Đa số thời điểm, hai thành phường thị liền có thể thỏa mãn đại bộ phận phân tu sĩ nhu cầu. Chỉ có tại riêng phần mình khu vực không cách nào thỏa mãn nhu cầu tu sĩ, mới có thể hướng trong thành khu hội tụ, tại kia lân thứ chất so phường thị trong cửa hàng lưu luyến quên về. Tiêu phàm cùng thiên diệu tiên tử trực tiếp đi thành Tây. Thiên diệu tiên tử tu luyện công pháp, ngược lại không có bao nhiêu chính tả chi phân, nhưng tiêu phàm tu luyện hạo nhiên chính khí. Lại là nhất đường hoàng chính đại chính đạo truyền thừa, mặc dù trải qua tỉ mỉ che giấu, tiến vào thiên quang thành, tự nhiên hay là đợi tại Thành Tây càng thêm đáng tin cậy. Chí ít tại Thành Tây sẽ không khiến cho người khác bất luận cái gì hoài nghi. Tại Thành Tây, là Tiêu phàm lần đầu thấy được thất giả giới tu sĩ chính đạo, nhìn qua, cùng Nam Châu đại lục người trong chính đạo không hề khác gì nhau. Vô luận là tác phong làm việc, công pháp truyền thừa hay là trên thân lộ ra khí tức, đều không kém bao nhiêu. Bất quá, trong thành tu sĩ từng cái thần sắc nghiêm trọng, đến đi vội vàng còn lâu mới có được ngày thường loại kia nhàn nhã bầu không khí. Điểm này, tiêu phàm ngược lại là có thể lý giải. Đều tại chuẩn bị chiến đấu, thất dạ giới chính ma hai đạo cứ việc như nước với lửa, xưa nay không hòa hợp, nhưng bây giờ giao diện đại chiến mở ra. Lại rốt cuộc toàn diện ngưng chiến bãi binh, thay đổi đầu mâu. Nhất trí đối ngoại, tại phương diện này, thất giả giới chính đạo tông môn chưa hẳn liền so ma đạo tông môn muốn bao nhiêu mấy phân gánh nặng trong lòng, thậm chí không ít chính đạo tông môn so ma đạo tông môn còn càng thêm tích cực. Những năm gần đây, chính đạo tông môn giới hạn trong thực lực. Đa số đều bị quản chế tại ma đạo quỷ tu, địa vực chật hẹp, tài nguyên bần cùng, tông môn phát triển nhận nghiêm trọng hạn chế, không ít rất có thiên phú đệ tử, bởi vì tài nguyên tu luyện không đủ, cuối cùng đều không thể tiến thêm một bước, chỉ có thể ôm hận mà kết thúc. Bây giờ giao diện đại chiến bộc phát, có lẽ có thể từ toa ma giới thu hoạch được nhiều tư nguyên hơn cũng cũng chưa biết. Mà lại, tại giao diện đại chiến bên trong, chính đạo tông môn tu sĩ so ma đạo tông môn tu sĩ tính nguy hiểm muốn cao hơn nhiều. Bởi vì bọn hắn nhân số ít, thực lực yếu, một khi tại toa ma giới gặp được trọng đại nguy hiểm, thực lực cường đại ma đạo tông môn là tuyệt sẽ không đối bọn hắn thân xuất viện thủ, ngược lại sẽ rất tình nguyện nhìn thấy bọn hắn bị toa ma giới tu sĩ tiêu diệt. Muốn tại giao diện đại chiến bên trong mạng sống, còn phải dựa vào chính mình, kể từ đó, chuẩn bị chiến đấu làm việc liền càng thêm không qua loa được giao diện đại chiến chưa chính là khởi động lại trước đó thiên quang thành các lớn phường thì các cửa hàng lớn trải sinh ý liền ngày càng nóng nảy khai chiến về sau sinh ý nâng cao một bước tốt có phải hay không thành tây mỗi một nhà cửa hàng đều đầu người chen trúc rộn rộn ràng ràng phi thường náo nhiệt tiêu phàm cùng thiên diệu tiên tử cũng không ngoại lệ nhất tô hạ lạc chân động phủ lập tức liền vai sóng vai gia nhập vào dạo phố trong đại quân tại thành tây trong các cửa hàng này tiến vào kia ra lưu luyến quên về trước đó Bọn hắn cũng đã tại những thành thị khác thu thập không ít kỳ chân dị bảo, linh quả linh thảo, nhưng mà kia cũng là tại ma đạo quỷ tu khống chế khu vực, chỗ thu thập được đồ vật đa số đều mang theo ma đạo tà khí, đối với Tiêu Phàm đến nói, tính thực dụng không phải quá mạnh. Còn tốt hắn là vị lang trung, đa số mang theo ma đạo tà khí linh quả linh thảo, có thể dùng đến làm thuốc. Nếu như là hắn nhà mình sử dụng, thật đúng là không dùng được nhiều như vậy. Bây giờ thật vất vả đuổi tới nơi đây, Tiêu Phàm đương nhiên phải trắng trợn thu mua một phen liên tiếp nửa tháng trôi qua, tiêu phàm cùng thiên diệu tiên tử cơ hồ đi dạo thành tây gần một nửa cửa hàng, lại tham gia hai cái cỡ nhỏ giao dịch hội, hai người lớn có sở hoạch. nhất là ở phía sau một lần giao dịch hội bên trên, tiêu phàm vậy mà đập tới một chi ngân quang t sừng t. Ngân quang t sừng t có không ít công dụng, trong đó lớn nhất công dụng chính là chế tác ngân quang t phù bút, chính là gần với kim phù bút bảo bối. cái này ngân quang t sừng tê mặc dù tồn thế niên đại xa xưa, bởi vì đảm bảo đúng phương pháp lại còn bảo trì 6-7 thành linh lực, mặc dù đã không tính là nhất thượng đẳng vật liệu, nhưng dùng để chế phù bút lời nói, linh lực mạnh, vẫn như gỗ ở xa tiêu phàm trước mắt sử dụng thanh quang tê phù trên ngòi bút. Thiên phù lá, ngàn linh huyết, kim phù bút là chế tác trên nhất cùng linh phù tốt nhất tổ hợp. Trong đó lại lấy kim phù bút hiếm có nhất, bây giờ tiêu phàm trong tay, thiên phù diệp kỳ hồ có thể vô hạn cung ứng, ngàn linh huyết cũng còn có không ít, lại lấy được ngân quang tê sừng tê, có thể luyện chế ra một chi thượng đẳng ngân phù bút, so sánh với kim phù bút cố nhiên còn kém xa nhưng cũng là khó gặp có cái này ba loại luyện chế ra đến phù lục uy lực tự nhiên sẽ nâng cao một bước tiêu phàm thậm chí luyện chế lại một lần hai tấm chân nguyên phù trồng vào đến đan điền của mình trong khí hải ba tấm chân nguyên phù hắn đã dùng xong hai tấm chỉ có một chương vẫn còn tiếp tục thai nghén cái này hai tấm chân nguyên phù trồng xuống mấy chục năm về sau một khi hút no bụng chân nguyên chi lực uy lực mạnh quả thực không cùng luân so sau đó Hai người bắt đầu tiến về trong thành khu, đi đi dạo nơi đó phường thị cửa hàng. Trong thành khu phường thị cửa hàng, cùng khu tây thành phường thị cửa hàng, có một cái rõ rệt khác biệt, đó chính là khu tây thành cửa hàng. Đa số là cửa hàng chuyên doanh, tựa hồ mỗi cái cửa hàng lão bản đều tôn trọng bởi vì chuyên nghiệp cho nên xuất sắc câu nói này. Mà trong thành khu cửa hàng thì lấy tính tổng hợp chiếm đa số. Cơ hồ mỗi cái cửa hàng quy mô đều rất lớn, như là từng cái tu chân giới siêu thị, hàng đầy đủ, bao la muôn vàn mặc kệ là chính đạo vật phẩm còn là ma đạo bảo vật. Những cửa hàng này bên trong đều có bán ra, lại là nửa tháng trôi qua, tiêu phàm chữ vật vòng tay bên trong linh thạch dần dần giảm bớt, bọc hành lý lại phong phú, tâm tình có chút vui vẻ. Chỉ bất quá, tiêu chân nhân say mê dạo phố, làm không biết mệt, những người khác nhưng không có hắn hảo tâm như vậy Thái. Một ngày này, ở trong thành khu một nhà cửa hàng lớn trải trong mật thất, tầm bảo đoàn mọi người bao quanh ngồi vây quanh, đa số đều song nghi cao lại, tựa hồ có phần có tâm sự. Đây là tầm bảo đoàn đến thiên quang thành về sau, lần đầu toàn thể tụ hội. Nguyệt tiên tử, chúng ta lại tới đây đã một tháng, không thu hoạch được gì. Quẻ tượng bên trên, nhưng còn có cái khác chỉ dẫn. Trầm mặc chốc lát, đại lãnh chúa càng triển rốt cuộc trước tiên mở miệng. Vuốt vuốt dưới hàm sợi dâu, trầm ngâm hỏi. Bọn hắn nhìn dặm xa xôi đuổi tới cái này thiên quang thành tới. Cũng không phải vì dạo phố mua sắm, tại cái này dị giới tha hương, coi như đã đến lại nhiều đồ tốt, nếu như tìm không thấy thiên hương ngọc lộ, chẳng khác nào là uổng phí công phu. Mọi người tại chỗ, nhưng có mấy vị đều hao không nổi quá nhiều thời gian. Không có, Âu Dương Minh Nguyệt trả lời chắc chắn cực kỳ giản lược, ngữ khí bình thản, sắc mặt càng thêm bình thản. Đại lãnh chúa không khỏi nhíu mày, thần sắc có chút không vui. Áo trắng của Ma Tây môn ngạo nhịn không được nói. Đại trưởng lão, lời này nói thế nào? Lúc trước nếu là các người nói quẻ tượng chỉ hướng thiên quang thành, Chúng ta đoàn người không nói hai lời liền theo đến. Bây giờ đến địa phương này, trong mỗi ngày chính là đi lung tung, một điểm manh mối đều không có. Khó nói chúng ta một mực tại nơi này rông dài không thành." Huệ Thiên Hào lạnh lùng nói, "Quẻ tượng chỉ dẫn, cũng không phải đại trưởng lão một người thôi diễn, là năm người đồng thời thôi diễn. Bây giờ xuất hiện sai lầm, chẳng lẽ muốn đại trưởng lão một người giải đáp a?" À? Tây Môn Ngạo lạnh cười nói, "Ban đầu là ai nói muốn lấy nàng làm chủ?" Bây giờ mang theo đoàn người đi tiến vào ngõ cụt, lập tức liền thanh trách nhiệm đẩy lên người khác trên đầu rồi. Ngươi, Huệ Thiên Hào lập tức giận tím mặt, giận đùng đùng tiếp cận Tây Môn Ngạo. Áo trắng của ma tự nhiên không sợ hãi chút nào, hung dữ nhìn thẳng hắn. Âu Dương Minh Nguyệt liếc Tây Môn Ngạo một chút, lạnh nhạt nói. Tây Môn Đạo hữu hiểu, hiểu được xem bói thuật tính toán A. Hừ, Tây Môn Ngạo dùng cái mũi trùng điệp cho Âu Dương Minh Nguyệt một cái trả lời chắc chắn. Đã đạo hữu không hiểu được thuật bói toán, lại sao có thể biết, chúng ta đã đi tiến vào ngõ cụt. Quẻ tượng chỉ dẫn chúng ta đến đây Thiên Quang Thành, khẳng định là không sai. Về phần thời cơ chưa xuất hiện, kia chỉ là bởi vì canh giờ chưa tới thôi. Tây Môn Đạo Hữu cần gì phải như thế nóng lòng, Âu Dương Minh Nguyệt thanh âm vẫn như cũ nhu và bình tĩnh, không có chút nào không vui chi ý. Vậy xin hỏi Âu Dương Đạo hiếu chúng ta rốt cuộc muốn cùng tới khi nào? Tây Môn ngạo tức giận mà hỏi thăm, không biết, Âu Dương Minh Nguyệt vẫn như cũ lời ít mà ý nhiều đáp đã quẻ tượng là như thế chỉ dẫn, như vậy tại thời cơ xuất hiện trước đó, chúng ta đều chỉ có thể kiên trì chờ đợi. Lần này mở miệng, thì là tiêu phàm, thân là ngũ hành thần toán một viên, hắn đương nhiên phải giúp đỡ Âu Dương Minh Nguyệt. Chờ đợi, chẳng lẽ 3 năm 5 năm cái kia cái gọi là thời cơ không xuất hiện, chúng ta liền đợi 3 năm 5 năm. 10 năm 8 năm không xuất hiện, liền chờ thêm 10 năm 8 năm. Áo trắng của ma lạnh lùng hỏi ngược lại, đúng, tiêu phàm cũng chỉ về hắn một chữ, người tu chân, vừa đả tọa chính là mấy năm mười mấy năm thậm chí lâu mấy chục năm, dù coi như thật chờ thêm mười năm tám năm, cũng chỉ bình thường mà thôi. Hừ, các ngươi chờ đến, ta tây môn ngạo kiên nhẫn không tốt, nhưng cùng không được lâu như vậy. Âu Dương Minh Nguyệt hỏi vặn nói, nếu như thế, tây môn đạo hữu có cái khác biện pháp tốt hơn a à? Lão Tam, đại lãnh chúa trầm giọng kêu lên, tây môn ngạo nguyên bản còn muốn nói nữa cái gì, thấy càng triển như vậy thần thái. Đành phải ngạnh sinh sinh đem lời đến khóe miệng ngữ nuốt trở vào, hừ một tiếng ngẩng lên thật cao đầu không lên tiếng nữa trong phòng lần nữa lâm vào trong trầm mặc chính khí đường đây là một nhà tiệm thuốc danh tự quả nhiên là vương bát chi khí nghiêm nghị nhưng qua nhiều năm như vậy thiên quang thành từ không có người đối chính khí đường cái này cấp cao khí quyển cao cấp danh tự đưa ra qua bất kỳ dị nghị gì nguyên nhân rất đơn giản mấy trăm năm qua chính khí đường vẫn luôn là thiên quang thành lớn nhất tiệm thuốc dược phẩm nhất đầy đủ khách hàng nhiều nhất danh tiếng tốt nhất có mấy cái này số một chính khí đường khẩu khí lớn một chút, uy phong một điểm, người khác cũng có thể tiếp nhận. Chính khí đường đồng dạng cũng là tiêu phàm thích nhất đi dạo cửa hàng. Cái này một tháng, tiêu phàm chỉ ít tới qua chính khí đường ba lần, trong đó một lần là tham gia chính khí đường giao dịch hội, mỗi lần đều để tiêu phàm có chút không tưởng được thu hoạch. Trải qua nhiều năm như vậy thu thập, nam cực tiên ông Linh dược vườn một tiến vào hai tiến vào, mỗi một mảnh dược viên, cơ bản đều đã đủ loại các loại linh quả linh dược. Nhưng tiêu phàm hay là duy trì thói quen như vậy, Mỗi đến một tòa thành thị, chỉ cần thời gian cho phép, liền nhất định phải đi dạo một vòng tiệm thuốc, có lẽ liền có thể tìm tới một chút linh dược chân quý hạt giống hoặc là mầm non. Linh dược vườn đã không có bao nhiêu tài bồi thổ nhưỡng, lại có thể vòng thực. Một trồng linh dược thành thục về sau, ngắt lấy bảo chế hoàn tất, lưu lại hạt giống, đổi lại bên trên một loại khác linh dược, mấy chục năm chính là một cái luân hồi. Theo thời gian trôi qua, tiêu y thánh linh dược vườn bên trong cất giữ các loại ngàn năm mười nghìn năm linh dược số lượng cùng chủng loại nhiều đến bất luận cái gì một nhà đại dược cửa hàng đều không thể tới đánh đồng trình độ dù coi như tại kim châu thành cũng giống như vậy riêng lấy người mang số lượng linh dược mà nói tiêu phàm là chính cống siêu cấp đại phú hào ngày hôm nay tiêu phàm lần thứ tư đạp tiến vào chính khí đường lần này hắn là đáp ứng lời mời mà tới chính khí đường thích trưởng quỹ hướng hắn phát ra mời nói một tháng trước hắn tại chính khí đường dự định ba loại linh dược đã đến hàng hy vọng tiêu đạo hữu có thể tiến về chính khí đường kiểm hàng mặc dù chính khí đường là thiên quang thành lớn nhất tiệm thuốc tiếp đãi qua vô số hào khách tiêu phàm vẫn như cũ xem như xuất thủ hào phóng xa xỉ hiếu khách người là chính khí đường khách quý tiêu phàm cùng âu dương minh nguyệt cùng đi đến chính khí đường thiên diệu tiên tử vẫn chưa cùng hắn đồng hành tự mình một người lưu trong động phủ vẽ phủ lục luyện chế đan dược và cái khác dùng được chi vật vừa vặn âu dương minh nguyệt cũng muốn đi chính khí đường dạo chơi liền cùng tiêu phàm đồng hành thích trưởng quỹ rất khách khí, tự mình tại chính khí đường cổng nghinh đón tiêu phàm. Đây là một vị nhìn qua ước chừng chừng 50 tuổi nam tử trung niên, mặt mũi tràn đầy khôn khéo chi sắc, trên thân thình lình có nguyên anh sơ kỳ linh áp. Chính khí đường quy mô so kim châu thành lớn nhất y quán hạnh lâm huyển còn muốn lớn, thích trưởng quỹ chỉ là chính khí đường trưởng quỹ một trong, nghe nói. Giống hắn dạng này nguyên anh kỳ chấp sự, chính khí đường có 7 vị nhiều, chính khí đường đại trưởng quỹ, thậm chí là một vị nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ rất nhiều nổi danh bên trong cùng tông môn thậm chí đều còn không có chính khí đường thực lực như vậy chính khí đường có thể đem sinh ý làm được dạng này phong sinh thủy khởi quả nhiên không phải vô cớ tiêu đạo hữu nhìn thấy tiêu phàm thích trưởng quỹ lập tức cười ha hả mà tiến lên hai tay ôm quyền liên tục chắp tay thần thái quả thực thân mật bất quá khi thích trưởng quỹ ánh mắt chuyển qua âu dương minh nguyệt trên mặt thời điểm vẫn không khỏi phải sướng sờ ngơ ngác một chút cái này giống như không phải tiêu phàm lúc trước vị kia bạn gái. Mặc dù hai người đều đều là phong hoa tuyệt đại đại mỹ nữ, nhưng thiên diệu tiên tử cùng Âu Dương Minh Nguyệt dung mạo khí chất hoàn toàn khác biệt, điểm này, thích trưởng quỹ là tuyệt sẽ không nhìn lầm. Làm sao chỉ là một tháng thời gian, tiêu đạo hữu liền đổi mới bạn gái, cái này còn thôi, người đổi bạn gái liền đổi bạn gái đi, nhưng một cái so một cái càng đẹp mắt, là có ý gì? Hơn nữa còn không phải loại kia đê giai nữ đệ tử, cùng tiêu phàm đồng dạng, đều là nguyên anh kỳ cao thủ tu vi cảnh giới chỉ ở tiêu phàm phía trên không tại nó hạ. thủ đoạn này khả năng này khó lường cũng may thích trưởng quý cũng là kiến thức rộng rãi người âm thầm đem mình kinh ngạc thu vào khách khí cùng Âu Dương Minh Nguyệt gặp qua lễ Tiêu Đạo Hiếu người lần trước đặt trước ba loại linh dược đã đến hàng mời hai vị đạo hiếu đi theo ta đi chúng ta nghiệm một chút hàng tốt làm phiền thích đạo hiếu lập tức thích trưởng quý tự mình dẫn dắt hai người tới một gian yên lặng xương phòng sớm có đệ tử cấp thấp dâng lên trà thơm, linh quả hưởng khách. Ba người phân chủ khách ngồi xuống, thích trưởng quỹ không nói hai lời, liền để đệ tử cấp thấp ngay lập tức đem tiêu phàm đặt hàng ba loại linh dược mang tới, mời tiêu phàm kiểm hàng. Chính khí đường không hổ là thiên quang thành lớn nhất tiệm thuốc, tín dự cực dai, mang tới ba loại linh dược, đều đều là hàng thượng đẳng, tiêu phàm phi thường hài lòng. Thích trưởng quỹ thừa cơ lại hướng tiêu phàm chào hàng cái khác mấy thứ linh dược, chất lượng cũng rất không tệ, mặc dù tiêu phàm đã có một chút hàng tồn, vẫn không do dự chút nào móc ra linh thạch, đem mấy dạng này linh dược đều thu mua. Chủ và khách đều vui vẻ. Đang lúc tiêu phàm cùng Âu Dương Minh Nguyệt rồi đứng lên cáo từ thời khắc, một tên kim đan kỳ đệ tử vội vã chạy vào, cũng không lo được có khách ở đây, há mồm liền nói. Sư phụ, thiên ninh cung chiêu tiền bối đến, thích trưởng quỹ lập tức thần sắc lập tức biến, không vui bên trong lộ ra hết sức rõ ràng bất đắc dĩ chỉ ý, tựa hồ vị này thiên ninh cung chiêu tiền bối, là một vị rất không được chào đón khách nhân. Tiêu Phàm cùng Âu Dương Minh Nguyệt liếc nhau một cái. Thiên Ninh cùng bọn hắn đương nhiên là biết đến, chính là phủ thành chủ, Thiên Quang lão tổ chỗ ở, Thiên Quang thành trí cao vô thượng tồn tại. Hai vị đạo hữu, không có ý tứ. Thích trưởng quỹ lập tức hướng Tiêu Phàm hai người vừa chắp tay, lời còn chưa nói hết, liền bị một cái thô hào thanh âm không khách khí chút nào đánh gãy. Lão thích, sáu mắt kim thiềm dịch đâu? Đến hàng hay chưa? Theo cái này chấn động đến mọi người màng nhĩ ông ông tác hưởng quát lớn thanh âm, mọi người trước mắt tối sầm lại, một thân ảnh cao lớn xuất hiện tại khách cửa phòng. Tiêu phàm cùng Âu Dương Minh Nguyệt thấy rõ ràng, chỉ thấy người tới thân cao tám thước, bàng khoát eo tròn, hết lần này tới lần khác còn người mặc một bộ bạch bào, làm nho sinh ăn mặc kiểu văn sĩ. Bất quá người này khí chất cùng ăn diện cố nhiên 10 điểm không đáp, nhưng lại có nguyên anh trung kỳ tu vi, khí tức còn có chút cường hoành, tựa hồ tu luyện công pháp phi thường bá đạo. Một thấy người này, thích trưởng quỹ lập tức cười rạng rỡ bước nhanh tiến lên, liên tục chắp tay, nói, Chiêu huynh, ngọn gió nào đem ngươi cho thổi tới, ai nha nha, đây thật là. Liên tiếp lời khách khí, như là trong thế tục thương nhân, nói liên miên lại nhải. Bạch bào tráng hán khoát tay chặn lại, đánh gãy thích trưởng quỹ nói rông dài, không kiên nhẫn nói. Tốt, bớt nói nhiều lời, sáu mắt kim thiềm dịch đâu. Ở đâu, tranh thủ thời gian lấy ra, lớn phi nương nương bệnh lại phạm, chờ lấy cái này kim thiềm dịch đi cứu mệnh đâu. Thích trưởng quỹ lập tức khổ mặt, nói. Chiêu huynh, người nói tốt không nhẹ, sáu mắt kim thiềm là cái gì? người chắc hẳn cũng là biết đến. đứng hàng thập đại độc trùng trước năm kia kim thiềm dịch càng là kịch độc vô so, người chúng chết ngay lập tức. muốn lấy được cái này kim thiềm dịch, thuần túy là tìm vận may, nơi nào có thể nói có là có. lần trước ta cho lấy được kia một điểm, hay là nghĩ hết biện pháp mới làm cho tay, vì thế còn đắc tội một tên nhiều năm bạn cũ. bớt nói nhảm, thích trưởng quỹ lời còn chưa nói hết, bạch bào trắng hán lại là một tiếng quát lớn ta liền hỏi ngươi, sáu mắt kim thiềm dịch đến cùng có hay không? Lớn phi nương nương lúc này bệnh tình, so với lần trước còn nghiêm trọng. Hôm nay nếu là không có sáu mắt kim thiềm dịch, ta quả quyết giao không được kém. Vậy cũng chỉ có thể gọi ngươi cùng ta cùng đi gặp lão tổ, nhìn lão tổ làm sao xử lý ngươi. Bạch bào tráng hán một mặt phân uất có thể thấy được ở sâu trong nội tâm phiền muộn ra sao cùng chi rất. Có thể thấy được nhận cái này xin thuốc phái đi, hắn so thích trưởng quỹ còn muốn phiền. Nghe xong lời ấy, thiết trưởng quỹ toàn thân nhẹ nhàng khẽ run rẩy có chút cắn răng một cái mới trầm ngâm nói chiêu huynh người chính là bức tử ta cũng vô dụng cái này sáu mắt kim thiềm dịch thật không có thiên ninh cung không phải vẫn luôn tại treo thưởng chiêu danh y quốc thủ a à? đến cùng tìm được chưa phi cái gì cầu thí danh y quốc thủ treo thưởng ra đến cao như vậy lão tổ ngay cả áp đáy hòm bảo bối đều nguyện ý lấy ra tặng người cũng không gặp tìm tới một cái có bản lĩnh thật sự tất cả đều là chút phế vật những tên khốn tiếp kia muốn thật trị thật tốt lớn phi nương nương quái bệnh còn cần đến ta như thế vô cùng lo lắng chân chạy a à. ta cho ngươi biết lão thích dưới mắt lão tổ tâm tình phi thường hỏng bét ngươi nếu là chính không bỏ ra nổi sáu mắt kim thiềm dịch cũng đừng trách ta trước đó không cho ngươi chào hỏi ngươi cũng biết lớn phi nương nương tại lão tổ trong suy nghĩ phân lượng đến cùng nặng bao nhiêu bạch bào tráng hán hầm hừ nói thích trường quỹ sắc mặt nháy mắt biến thành màu trắng bệch hiển nhiên là thật để lời nói này dọa sợ chọc giận một vị ngộ linh kỳ lão tổ, sẽ là gì chờ chút trận, căn bản liền không cần người nói cho hắn, hắn trong lòng mình nắm chắc. Sáu mắt kim thiềm dịch mặc dù có thể trị bệnh, nhưng bản thân độc tính cũng không giống tiểu nhưng. Xin thứ cho tiêu mô cô lậu quả văn, còn chưa từng nghe nói loại vật này có thể trường kỳ sử dụng. Mắt thấy bạch bào tráng hán lối ra kiêu ngạo, đem hết thảy lang chung đều rèm pha vì hỗn đản, tiêu y thánh lại là có chút không cao hứng. Các người tìm không thấy tốt lang chung, chỉ có thể trách các người vận khí không tốt, chẳng lẽ khắp thiên hạ lang trung đều là phế vật không thành. Bạch bào tráng hàn ánh mắt sắc bén bỗng nhiên quét tới, gắt gao chăm chú vào tiêu phàm trên mặt, kêu lên. Ngươi là ai, là lang trung A, à. tiêu phàm cùng hắn bốn mắt nhìn nhau, lạnh nhạt nói. Các hạ lại là người phương nào, đối với người nào đều là vô lễ như thế sao, thích trưởng quỹ giật nảy mình, bận biểu tức nói. Tiêu đạo hiếu, không có ý tứ, tại hạ đến vì ngươi dẫn giới, vị này là chiêu huynh, thiên ninh cung đại quản sự cũng là thích mỗ hảo hiếu. Chiêu huynh, vị này tiêu đạo hiếu là chúng ta chính khí đường khách quý. Thiếu nói nhảm, bạch bào tráng hán không khách khí chút nào lần nữa đánh gãy thích trưởng quỹ giới thiệu, chỉ là gấp nhìn chằm chằm tiêu phàm. Hậu sinh, chiêu mỗ chính là cái này tính nết, đối ai cũng cùng dạng, Ta liền hỏi ngươi, ngươi có phải hay không lang chung? Có thể hay không chị nghi nan tạp chứng? Mặc dù tiêu phàm cũng có nguyên anh kỳ tu vi, nhưng bạch bào tráng hán một chút liền có thể nhìn ra được, tiêu phàm kỳ thực phi thường trẻ tuổi, qua nhiều năm như vậy, hắn còn rất ít gặp qua trẻ tuổi như vậy nguyên anh kỳ tu sĩ. Tiêu phàm từ tốn nói, coi như tiêu mỗ là lang trung, coi như ta sẽ trị nghi nan tạp chứng, hướng về phía các hạ thái độ như vậy, tiêu mỗ cũng không muốn xuất thủ. Thích đạo hiếu, cáo từ, nói ôm quyền chắp tay, quay người liền đi ra ngoài. Chậm đã, bạch bào tráng hán lại là một tiếng quát lớn, hậu sinh, chỉ cần ngươi thật có thể trị hết chúng ta lớn phi nương nương quái bệnh, lão tổ ban thưởng sẽ cực kỳ phong phú đến lúc đó đừng nói nhường chiêu nào đó xin lỗi, coi như dập đầu cho người bồi tội đều không hai lời. Thiên ninh cung xây ở sắc trời đảo đỉnh cao nhất trời thả trên đỉnh. Cùng cái khác hòn đảo tương đối mà nói, sắc trời đảo địa thế kỳ thật xem như tương đối dốc đứng. Trời thả phong cao vút trong mây, ở trên cao nhìn xuống, quan sát toàn bộ thiên quang thành, khí thế hùng vĩ. Dạng này cao phong, bình thường đều là bốn mùa rõ ràng. Từ chân núi đến đỉnh núi, sẽ kinh lịch xuân hạ thu đông bốn cái hoàn toàn khác biệt tiết khí. Trời thà phong giữa sườn núi trở lên, liền đã không có đường đi, chỉ có một mảnh trắng ngần bạch tuyết. Độ cao này, chưa hề có phàm nhân đến qua. Không nói những cái khác, kia cực độ nghiêm hàn, là đủ đem cường tráng nhất phàm nhân trực tiếp đông cứng. Là thật đông cứng, tuyệt không phải hình dung. Nhưng trời thà phong đỉnh núi, lại là cảnh xuân tươi đẹp, hoa mộc sum xuê, chim hót hoa nở, phong cảnh say lòng người. Ở xa bên ngoài mấy dặm, phi thuyền trên tiêu phàm liền đã cảm ứng được đỉnh núi linh khí cực kỳ dồi dào, lại không biết phải chăng là di thực linh mạch quá khứ. Tựa hồ nhìn thấy tiêu phàm nghi vấn trong lòng, ở một bên cùng đi bạch bào tráng hán giải thích nói. Trời thà phong là toàn bộ sắc trời dưới biển mạch linh khí tập trung nhất chỗ. Khó trách nơi đây thành thiên quang thành phủ thành chủ sở tại địa. Muốn dung nạp một tên ngộ linh kỳ lão tổ cùng đông đảo Nguyên Anh kỳ tu sĩ tu luyện cần thiết, sung túc địa mạch linh khí là trọng yếu nhất bảo hộ. Bị bạch bào đại hán cương ép kéo tới tác bồi thích trưởng quỹ, trong mắt lộ ra hâm mộ thần sắc. Tại ngày này thà đỉnh núi tu luyện, tiến cảnh nhưng so địa phương khác phải nhanh ba thành trở lên. Bất quá cái này hâm mộ thần sắc rất nhanh lại bị sầu mi khổ kiểm thay thế. Bạch bào đại hán sở dĩ muốn hắn tiếp khách, kỳ thật chính là không tin được tiêu phàm cùng Âu Dương Minh Nguyệt. Ai biết hai gia hỏa này có phải là thật hay không lang chung? Vạn nhất lai lịch không rõ, làm xảy ra điều gì chọc giận lão tổ hành vi, lão tổ truy cứu tới, mình không khỏi muốn gánh chịu trách nhiệm rất lớn. Trước đêm lão thích gia hỏa này cột lên chiến thuyền lại nói, thật xảy ra chuyện, hắn cái thứ nhất chạy không thoát. lão thích trong lòng cái kia bất đắc dĩ cùng oan khuất a. À. hắn đối tiêu phàm hiểu rõ, tuyệt đối không so bạch bào tráng hắn càng nhiều. bất quá chỉ là bán một chút thuốc mà thôi, cái này đều kêu cái gì sự tình. tiêu phàm ngược lại là thần sắc bình tĩnh, dù bận vẫn ung dung, chỉ là đơn giản hướng bạch bào tráng hắn hỏi thăm một chút lớn phi nương nương bệnh tình. bạch bào đại hán lại mặt lộ vẻ khó xử, nói không tỉ mỉ. tựa hồ đối với vị kia lớn phi nương nương bệnh tình cũng biết không nhiều. Khi hiểu được lớn phi nương nương thân phận về sau, tiêu phàm liền không có tiếp tục đặt câu hỏi. Cái gọi là lớn phi nương nương, nhưng thật ra là thiên quang lão tổ thị thiếp, thế hệ này thiên quang lão tổ, cùng đời trước thiên quang lão tổ khác biệt, cũng không cấm nữ sắc, trong hậu cung, có phần nuôi trúc thiên tư quốc sắc nữ tử. Lớn phi nương nương, là những này hậu cung nữ tử bên trong nhất được sủng ái một vị. Từ bạch bào tráng hán đối nàng sương hô liền có thể nhìn ra được, bình thường thị thiếp nhưng không đảm đương nổi dạng này tôn sưng. Nghe nói, thiên quang lão tổ vợ chính thức, cũng là vị tu vi tinh thâm nguyên anh tu sĩ, nhiều năm trước liền đã tỏa hóa. Thiên quang lão tổ hoài niệm vong thê, liền vẫn luôn không tiếp tục tục huyền. Dù coi như lớn phi nương nương như thế được sủng ái, cũng không có được lập làm chính thất phu nhân, từ đầu đến cuối chỉ là một vị như phu nhân. Nhưng vị này như phu nhân, lại là trời thà phong chân chính hậu cung chi chủ, thiên quang thành có quyền thế nhất nữ nhân xem ra lớn phi nương nương bệnh tình, dính đến cá nhân tư ẩn, bạch bào tráng hán cũng biết không nhiều. Thiên ninh cung tại thiên quang thành đại danh đỉnh đỉnh, trời tha đỉnh núi cấm chế lại cũng không 10 điểm phức tạp, càng không như trong tưởng tượng nghiêm mật, quan phòng có chút thư giãn. Ngẫm lại cũng không kỳ quái, mặc kệ ở nơi nào, ngộ linh kỳ lão tổ đều là cái này một giới mặt tối cao đẳng cấp đại năng giả. Có thiên quang lão tổ tọa chấn, thiên ninh cung lại cần gì trận pháp cấm chế, chẳng lẽ ai còn dám đến thiên ninh cung đến dương oai không thành kia thật đúng là sống được không kiên nhẫn thiên ninh cung quy mô cùng chiếm diện tích cũng không có tiêu phàm trong tưởng tượng khổng lồ như vậy chỉ chiếm cứ đỉnh núi kia một khối nhỏ địa phương có được một cái không coi là nhiều lớn quảng trường cùng một mảnh cung điện bởi vì lịch đại thiên quang lão tổ đều không phải một mạch tương thừa thậm chí có thể nói là toàn không liên quan vì vậy thiên ninh cung quy mô không lớn cũng hoàn toàn có thể lý giải nếu như là cùng một cái tông môn truyền thừa mỗi một thời đại đều có ngộ linh kỳ lão tổ tỏa chấn, vậy cái này tông môn kích thước to lớn, sẽ đạt tới khó có thể tưởng tượng trình độ. Ngay cả vô cực môn cũng không thể đời đời đều có ngộ linh kỳ lão tổ hiện thế. Bạch bào tráng hán điều khiển tàu cao tốc, vẫn chưa đáp xuống trên quảng trường, mà là trực tiếp đáp xuống một cái thanh tĩnh thiền điện trước đó. Thiền điện yên tĩnh, không làm kinh động bất luận kẻ nào. Hai vị, xin mời đi theo ta đi, chúng ta đi trước bái kiến lão tổ. Bạch bào tráng hán thu hồi tàu cao tốc, lúc này mới thấp giọng nói tiêu phàm cùng âu dương minh nguyệt liếc nhau một cái đây không phải bọn hắn lần đầu đối mặt một tên ngộ linh kỳ lão tổ tại chân trời thời điểm âu dương minh nguyệt thậm chí còn cùng nhiễm lực lão tổ cách không giao thủ qua nhưng cái này cũng không hề biểu thị ngộ linh kỳ lão tổ đối bọn hắn không có bất kỳ cái gì áp lực dù là lấy âu dương minh nguyệt mạnh đối mặt chân chính ngộ linh kỳ đại năng giả cũng vẫn là cực kỳ cẩn thận chỉ sợ đây cũng là Âu Dương Minh Nguyệt kiên trì muốn cùng tiêu phàm cùng một chỗ đến đây thiên ninh cung lý do. Mấy năm đồng hành, Âu Dương Minh Nguyệt đã sớm hiểu rõ đến, tiêu phàm thực lực chân chính xa tại tầm thường cùng giai tu sĩ phía trên, dù coi như đối mặt hậu kỳ đại tu sĩ, cũng có sức đánh một trận, nếu không được cũng có thể toàn thân trở ra. Nhưng ở mộ linh kỳ tu sĩ trước mặt, kia lại coi là chuyện khác. Dòng giã tranh lệch một cái đại cảnh giới, nguyên bản Âu Dương Minh Nguyệt tuyệt không tán thành tiêu phàm sen vào việc của người khác đây chính là tại thất dạ giới, không phải toa ma giới, chỉ cần là cùng ngộ linh kỳ tu sĩ tương quan sự tình, tránh chi duy sợ không kịp, xính cái gì có thể. Nhưng cuối cùng, Âu Dương Minh Nguyệt lại không có nói ra bất kỳ dị nghị gì, mà là cùng tiêu phàm cùng đi đến thiên ninh cung. Bởi vì quẻ tượng chỉ dẫn thời cơ, tại thời khắc này xuất hiện. Đây là một loại thần kỳ cảm ứng, chỉ có mạnh nhất thuật sư mới có loại này không nói rõ được cũng không tả rõ được giác quan thứ sáu. Quẻ tượng chỉ dẫn bọn hắn đi tới thiên quang thành, sau đó vẫn yên tĩnh lại, chân chính thời cơ chưa hề xuất hiện. Lại không nghĩ tới, vậy mà cùng Thiên Quang lão tổ có quan hệ. Dù coi như như thế, Tiêu Phàm cùng Âu Dương Minh Nguyệt đều không chút do dự lựa chọn cùng Thiên Quang lão tổ liên hệ. Vì tìm kiếm Thiên Hương Ngọc Lộ, bọn hắn đã tới mức độ này, cho dù là lại nhiều gian nan hiểm trở, cũng quyết không thể để bọn hắn biết khó mà lui. Mà lại bọn hắn là lại cho Thiên Ninh cung người chữa bệnh, không phải cùng Thiên Quang lão tổ đối nghịch từ thiên quang lão tổ mở ra giá trên trời mức thưởng đến xem, vị này lớn phi nương nương ở trong mắt hắn phân lượng, thực tế không thể coi thường. Bất quá bọn hắn nhưng lại chưa ở đây cảm ứng được thiên quang lão tổ khí tức cường đại. Một tên ngộ linh kỳ tu sĩ cho người uy áp cảm giác, cũng không phải nói đùa. Chẳng lẽ thiên quang lão tổ không trong cung, nhưng bạch bào tráng hắn còn nói phải như thế minh bạch, muốn đi trước bái kiến lão tổ. Lập tức hai người cũng không nhiều hỏi, đi theo bạch bào phía sau nam tử, hướng thiền điện bên trong đi đến thích trưởng quỹ băn khoăn, không biết nên làm thế nào cho phải. Bạch bào nam tử quay đầu nhìn hắn một cái, vừa cười vừa nói. Lão thích, đừng nhăn nhăn nhó nhó, đi a, à. ngươi lại không phải lần đầu bái kiến lão tổ. Lần này, tiêu đạo hữu nếu thật là có thể trị hết lớn phi nương nương bệnh, ngươi cũng không vô công cực khổ, nói không chừng lão tổ trong lòng một cao hứng, cũng sẽ ban thưởng ngươi một chút chỗ tốt. Thích trưởng quỹ không khỏi khổ cười ra tiếng, lớn phi nương nương bệnh nếu thật là dễ dàng như vậy trị liệu, cần gì phải đợi đến hôm nay. Qua nhiều năm như vậy, lớn phi nương nương bệnh tình ngày một rõ nặng nề, cũng không biết mời qua bao nhiêu danh y quốc thủ đến đây trần trị, mặc dù có chút cũng có thể có hiệu quả nhất thời, nhưng Thủy Trung không cách nào chỉ tận gốc, ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng. Thiên quang lão tổ một lần lại một lần đem mức thưởng đề cao, bây giờ càng là ngay cả áp đáy hòm bảo vật đều nguyện ý lấy ra làm thù lao, có thể thấy được lớn phi nương nương bệnh này, thực tế là khó trị. Họ tiêu này hậu sinh thật có to lớn bản sự, có tốt như vậy y thuật, sao có thể có thể bừa bãi vô danh. Hắn ăn nói lung tung, hại mình không tính, còn đem lão thích cũng trộn vào, quả nhiên là vô lý. Chỉ bất quá thực bước nơi đây, lại hối hận cũng vô sự vô bổ, chỉ có thể kiên trì cùng tại phía sau đi vào trong. Thiền điện không lớn, bọn hắn vừa đi đến đi vài bước, liền nghe tới một cái thanh âm uy nghiêm vang lên. Tam lang, có phải là tìm được tốt lang chung rồi? Bạch bào tráng hán vội vàng dừng bước, hai tay rủ xuống đầu gối, cung kính đáp vâng sư phụ đồ nhi tìm tới một vị lang chung tự xưng có thể chỉ hết sư nương bệnh mặc dù nghiêm cách thuyết lớn phi nương nương chỉ là thiên quang lão tổ thị thiếp nhưng ngày bình thường thiên quang lão tổ các đồ đệ đều là cung cung kính kính xưng là sư nương thiên quang lão tổ đối này cũng là ngầm đồng ý tuyệt không uốn nắn bất quá bạch bào tráng hán hay là rất cẩn thận hết thảy đều là tiêu phàm tự xưng cũng không phải hắn chiêu tam lang nói ồ chính là phía sau ngươi vị này hậu sinh a à tựa hồ tuổi còn rất trẻ đi, coi là thật hiểu được trung y chi đạo. Thanh âm uy nghiêm không che giấu chút nào mình đối tiêu phàm không tín nhiệm. Lặp đi lặp lại nhiều lần như vậy, thấy bao nhiêu danh y bao nhiêu quốc thủ, yêu cơ bệnh tổng không thấy khá, dù coi như thiên quang lão tổ hàm dưỡng lại tốt, cũng tự nhiên mà vậy đối khắp thiên hạ lang chung đều không tín nhiệm. Song phương chưa gặp mặt, thiên quang lão tổ liền đối với người tới tình hình rõ như lòng bàn tay, ngộ linh kỳ đại năng, quả thật danh bất hư truyền. Tiêu phàm mỉm cười, nhìn trời chắp tay, cao giọng nói. Tiền bối, trung y chi đạo, giảng cứu chính là cái ngộ tính. Vãn bối cố nhiên trẻ tuổi, cũng là nguyện ý thử một lần. Hắc hắc, hậu sinh, người đối với mình rất tự tin. Tốt, vốn lão tổ thích có tính cách người trẻ tuổi. Đã người đều đã đến, vốn lão tổ cũng hy vọng người có thể có mấy phân bản lĩnh thật sự. Chỉ cần người có thể trị hết hái phi bệnh, vốn lão tổ đáp ứng mức thưởng, quyết không nuốt lời. Tiêu phàm cười cười, thoảng qua hạ thấp người, lại không cần phải nhiều lời nữa. Mặc dù hắn đối y thuật của mình xác thực có chút tự tin, tại không có nhìn thấy bệnh nhân trước đó, lại cũng không tiện nhiều xính miệng lưỡi chi lệ. Cái gọi là dược y không chết người, trị bệnh cứu người sự tình, ai cũng không dám đánh 100% cam đoan. Tam Lang, thỉnh khách nhân nhóm vào đi. Chốc lát, Thiên Quang lão tổ phân phó nói. Dù nhưng đã nghe tới Thiên Quang lão tổ thanh âm, Tiêu Phàm cùng Âu Dương Minh Nguyệt nhưng như cũng không cách nào cảm ứng được Thiên Quang lão tổ tồn tại tựa hồ vị này ngộ linh kỳ đại năng giả, triệt để biến mất khí thức của mình. Lại không biết thiên quang lão tổ là cố ý như thế, hay là tu luyện công pháp trời sinh liền có che đậy khí thức hiệu quả. Vâng, sư phụ, bạch bào tráng hán cung kính cẩn cần đáp ứng. Ba vị, mời tiến vào. Thiền điện một bên, bày một cái hình tròn bàn gỗ nhỏ, màu tương, cổ kính. Bàn trà nhỏ bên trên trưng bày một bàn linh quả, một cái chén trà, trong chẳng có nửa ngọn tàn canh. Một tên khoan bào buộc nhẹ nam tử trung niên đứng tại bàn tròn bên cạnh, mặt mang mỉm cười, ba tròm dâu dài phiêu ở trước ngực, nhã nhận trầm tính, tựa như uyên bác hồng nho, cùng trong tưởng tượng cường nhân hình tượng, một trời một vực. Nhìn thấy tiêu phàm Âu Dương Minh Nguyệt tiến đến, thiên quang lão tổ dẫn đầu ôm quyền chắp tay, nói. Hoan nghênh, tiêu phàm bận biểu tức cúi đầu làm lễ, kính cẩn nói. Vãn bối gặp qua lão tổ, vị này thiên quang lão tổ cho hắn ấn tượng rất không tệ, âu dương minh nguyệt chỉ là khẽ khom người làm lễ không rên một tiếng thiên quang lão tổ khoát tay áo ra hiệu tiêu phàm không cần đa lễ ánh mắt tại hai người trên mặt vừa đi vừa về quét qua mỉm cười nói hai vị đạo hữu tốt tuấn ẩn liếm thuật không hề nghi ngờ thiên quang lão tổ liếc mắt liền nhìn ra hai người tu vi thật sự nghĩ tại một vị hàng thật giá thật mộ linh kỳ tu sĩ trước mặt giấu giếm mình tu vi thật sự độ khó rất lớn mặc dù nói đây cũng không phải là hoàn toàn không cách nào làm được tối thiểu nhất không phải như thế tùy tiện liền có thể giấu giếm được đi. Tiêu phàm hơi hơi có chút xấu hổ, đang muốn mở miệng giải thích, thiên quang lão tổ lại vừa cười vừa nói. Đạo hữu không cần giải thích, thiên quang thành là mở ra đất tự do, chỉ cần các vị đạo hữu không ở trong thành ẩu đả nháo sự, vậy liền không ngại. Về phần muốn lấy như thế nào hình tượng gặp người, kia là chư vị việc tư, ai cũng không có quyền can thiệp. Tiêu phàm không khỏi cười nói, quả thật là tốt quy củ. Thiên quang lão tổ nhẹ gật đầu, nói, vốn chính là tốt quy củ. Hai vị đạo hữu không ngại tự giới thiệu mình một chút. Tiêu phàm bận biểu tức nói, thất lễ, vãn bối tiêu phàm, vị này là tại hạ đồng bạn, Nguyệt tiên tử. Âu Dương Minh Nguyệt lại không người một chút, từ đầu đến cuối, không nói một lời. Hai vị đạo hữu tu luyện công pháp đều đường hoàng chính đại, xem ra đều là thiên mã đại lục bên kia tới. Thiên mã đại lục là thất dạ giới lớn nhất hòn đảo. Đồng thời cũng là chính đạo tông môn căn cứ, nguyên bản lấy thất dạ giới tu sĩ chính đạo thực lực cái này lớn nhất hòn đảo làm sao cũng không tới phiên bọn hắn đến chiếm cứ mấu chốt ở chỗ thiên mã đại lục vốn là thích hợp tu sĩ chính đạo tu luyện mà tu quỷ tu tại thiên mã đại lục trung ương địa vực tu luyện hiệu quả không tốt càng đi thiên mã đại lục trung tâm đi các đại tông môn chính đạo công pháp liền càng tinh khiết hơn tiền bối mắt sáng như đuốc tiêu phàm mỉm cười mập mờ đáp ứng thiên quang lão tổ lại cao minh cũng không có khả năng hoài nghi bọn hắn là từ giới diện khác tới không phải sao, không gian thông đạo hay là đơn hướng. Chỉ bất quá đám bọn hắn đã cùng thiên quang lão tổ mặt đối mặt, thanh thanh sở sở đứng tại trước mặt vị này ngộ linh kỳ đại năng, cho cảm giác của bọn hắn vẫn như cũng là mơ hồ như vậy không rõ, hoàn toàn không phát hiện được trên người hắn có nửa điểm linh lực ba động. Liên phảng phất thế tục phàm nhân, nếu như có thể học được thiên quang lão tổ cao minh như vậy ẩn liếm chi thuật, có lẽ tại thất dạ giới hành động còn muốn càng thêm thuận lợi mấy phân. Tiền bối, nghe nói lớn phi nương nương thân thể không hòa thuận, vãn bối bất tài, nghĩ trước vì nương nương bắt mạch. Không biết tiền bối phải chăng cho phép, lập tức tiêu phàm cũng không khách khí, trực tiếp nói. Tiêu đạo hữu ngược lại là cái thẳng tính, bất quá lão phu cần phải đem chuyện xấu nói trước, truyết kinh cái bệnh này, nhiều năm rồi. Qua nhiều năm như vậy, cũng nhìn qua không ít lang chung. Đều khó mà chỉ tận gốc, tiêu đạo hữu nếu là cũng chỉ không hết, lão phu thế nhưng là không trả tiền thù lao thiên quang lão tổ nhìn như ôn hòa ánh mắt tại tiêu phàm trên mặt nhẹ nhàng quét qua, trầm giọng nói. Nghe vào, lời này cũng không thế nào nghiêm khắc, nhưng thân là ngộ linh kỳ đại năng, thiên quang lão tổ như thế nào lại thật lưu ý một điểm thù lao. Hắn chỉ là rất huyền chuyển nói cho tiêu phàm, người nếu là chị không hết ta lão bà bệnh, ta sẽ rất tức giận. Cứ việc không có chính thức lập làm chính thất, thiên quang lão tổ cũng vẫn là xương vị này thì thiếp vì truyết kinh, có thể thấy được vị này lớn phi nương nương ở trong mắt hắn thực tế phân lược, xa không tầm thường thiếp hầu có thể so sánh tiêu phàm cười cười nói tiền bối mỗi cái lang chung chữa bệnh phương pháp đều không giống nhau lắm vãn bối cũng nên trước thay nương nương xem bệnh qua mạch mới có thể nói trị liệu sự tình nói đúng hai vị đạo hữu mời thiên quang lão tổ vậy mà tự mình phía trước dẫn đường từ đầu đến cuối đối thích trưởng quỹ ngay cả chính mắt cũng không từng nhìn qua một chút từ đó có thể biết vị này thiên quang lão tổ ung dung nho nhã khiêm cung thủ lễ chỉ ít có hơn phân nửa là giả vờ có việc cầu người, lại là lần đầu cùng tiêu phàm gặp mặt, đương nhiên phải khách khí, những người khác cũng không nên nghĩ có đãi ngộ như vậy. Đi ra thiền điện không bao xa, tiêu phàm cùng Âu Dương Minh Nguyệt liền có thể cảm nhận được thiên quang lão tổ đối vị kia được xưng là lớn phi nương nương thị thiết thâm hậu tình cảm. Bởi vì căn này thiền điện về sau, chính là một cái xanh um tươi tốt tiểu hoa viên, chim hót hoa nở, cảnh sắc thoải mái. Nguyên bản dưới chân liền cực nhẹ, cơ hồ hào không một tiếng động thiên quang lão tổ càng là thả chậm bước chân, mỗi bước ra một bước, đều cực kỳ cẩn thận, tựa hồ sợ làm ra quá lớn tiếng vang. Lấy tiêu phàm cùng Âu Dương Minh Nguyệt thần niệm mạnh, vừa đi tiến vào cái này tiểu hoa viên, liền cảm ứng được cách đó không xa có người ở lại, khí tức rất không ổn định, lúc mạnh lúc yếu, rõ ràng là được bệnh nặng người. Không hề nghi ngờ, vị bệnh nhân này hẳn là lớn phi nương nương, thiên quang lão tổ ngày bình thường liền ở tại phía trước thiền điện, tự nhiên là vì lân cận chiếu khán người yêu của mình. Mặc dù nói, tu vi càng cao người, tình cảm lại càng nhạt mạc, nhưng không thể phủ nhận, tu sĩ cấp cao bên trong cũng có thật nhiều tính tình bên trong người, thiên quang lão tổ hẳn là trong đó một trong. Lớn phi nương nương an vị tại vườn hoa trong lương đình, nhưng nhưng nằm tại một chương làm bằng gỗ ghế nằm bên trong, bên người có mấy vị thị nữ cẩn thận từng ly từng tí hầu hạ, ngay cả không dám thở mạnh một cái, thậm chí trông thấy thiên quang lão tổ đi tới, những này thị nữ cũng vẻn vẹn chỉ là khẽ khom người, một câu đều không nói. Rất rõ ràng, các nàng là sợ hãi quấy nhiễu đến lớn phi nương nương. Gầy như que củi, đây là lớn phi nương nương cho tiêu phàm ấn tượng đầu tiên. Đối với người tầm thường mà nói, gầy như que củi đa số thời điểm chỉ là một cái hình dung từ, nhưng mà dùng tại lớn phi nương nương trên thân, lại là lại chuẩn xác bất quá. Dù là tiêu phàm thân là y thánh, nhìn quen các loại thân thể gầy yếu bệnh nhân, cũng có rất ít người gầy đến lớn phi nương nương trình độ như vậy. Bất quá, cho dù gầy thành dạng này, tiêu phàm cũng không thể không thừa nhận, lớn phi nương nương là một vị mỹ nữ. Ngũ quan trì tú mỹ tinh xảo, thậm chí không tại Âu Dương Minh Nguyệt phía dưới. Nhưng nếu không có nhiễm bệnh, Béo Gầy thỏa đáng, Lớn Phi nương nương tuyệt đối là nghiêng nước nghiêng thành mỹ nhân tuyệt sắc. Cũng khó trách Thiên Quang lão tổ đối nàng như thế chiều mến. Chỉ là Lớn Phi nương nương gầy gò gương mặt phía trên, quanh quẩn lấy một cỗ hắc khí, đậm đến tan không ra hắc khí. Âu Dương Minh Nguyệt đôi mi thanh tú nhẹ nhàng nhào, nàng mặc dù không phải lang trung, lại là một cùng một đại thuật sư. Ở trong mắt nàng, Lớn Phi nương nương đã cách cái chết không xa. Trên mặt cái này đậm đến tan không ra hắc khí, kỳ thật chính là tử khí. Tử khí nồng đậm đến bộ dáng như thế, người này sinh cơ, cơ bản đã đoạn tuyệt. Mặc dù lớn phi nương nương còn có nguyên anh trung kỳ tu vi, nhưng cái này cũng cứu không được mệnh của nàng, nhiều nhất chỉ là để nàng so bình thường phàm nhân sống lâu chút thời gian thôi. Đều nói dược y không chết người, nàng này đã bệnh nguy kịch, Tiêu phàm tuy là y thánh, chỉ sợ cũng hết cách xoay chuyển. Nguyên bản thiên quang lão tổ thiếp hầu sống hay chết Âu Dương Minh Nguyệt cũng không thèm để ý. Nhưng mà quẻ tượng chỉ dẫn thời cơ ứng tại việc này phía trên, nếu như không cứu sống nữ nhân này, đừng bảo là thù lao, chỉ sợ còn sẽ thật lớn chọc giận thiên quang lão tổ, đến sinh bất chắc chi họa. Thiên quang lão tổ nhẹ nhàng tăng hắng một cái, đang muốn mở miệng, lớn phi nương nương tan giã vô thần ánh mắt, đã vượt qua hắn, rơi vào tiêu phàm cùng Âu Dương Minh Nguyệt trên thân, khóe miệng hiện lên một không thèm để ý chút nào diễu cợt, từ tốn nói. Tướng công, lại ở nơi nào tìm tới hai cái giả thần giả quỷ giang hồ phiến tử. Nhìn đến nhiều năm như vậy vô số lần thất vọng tuyệt vọng, đã so ốm đau tra tấn càng làm lớn phi nương nương nản lòng thoái chí đối tất cả lang chung hoàn toàn không tín nhiệm, thậm chí là tràn ngập địch ý. Một vòng tàn khốc tại Âu Dương Minh Nguyệt trong mắt nhanh chóng lướt qua. Được người xưng là giang hồ phiến tử, tại Âu Dương đại trưởng lão mà nói, tuyệt đối là lần đầu, trước nay chưa từng có. Thiên quang lão tổ không khỏi rất là xấu hổ, cần giải thích một đôi lời, trong lúc nhất thời cũng không biết như thế nào tìm từ tiêu phàm lại cũng không thèm để ý từ tốn nói dù coi như tiêu mỗ là giang hồ phiến tử lấy đạo hữu tình hình bây giờ mà nói có lẽ cũng chỉ có thể tin tưởng tiêu mỗ một lần nếu không chỉ sợ đạo hữu chưa hẳn còn có thể kiên trì đến trông thấy cái thứ hai giang hồ phiến tử lời nói này thật tốt không trực tiếp theo sát phía sau bạch bào đại hán cùng đứng hầu ở bên mấy tên hầu gái càng là từng cái sắc mặt đại biến tràn đầy hoảng sợ chi ý nói thực ra bọn hắn còn chưa bao giờ thấy qua lớn mật như thế lang trung chỉ là nguyên anh sơ kỳ tu sĩ lại dám ngay ở lão tổ trước mặt dạng này cùng lớn phi nương nương nói chuyện quả nhiên là không muốn sống lớn phi nương nương cặp mắt vô thần gắt gao tiếp cận tiêu phàm cười lạnh nói hậu sinh giống như ngươi nhanh mồm nhanh miệng người cái này thiên ninh cung cũng đã tới không ít nhưng kết quả của bọn hắn hơn phân nửa cũng không lớn tốt tiêu phàm gật gật đầu cũng không nguyện ý cùng nàng nhiều đấu khẩu dưới chân khẽ động Nháy mắt liền tới ghế nằm trước đó, đưa tay phải ra, lạnh nhạt nói. "Đạo hữu, mời mạch." Lớn Phi nương nương trong mắt cực nhanh hiện lên một vòng vẻ kinh ngạc, lập tức lại cười lạnh, chậm rãi đem tay phải hướng phía trước dò xét một chút. Tay kia cổ tay gầy đến như là củi khô, gân xanh nổi lên, ngay cả trần trụi mạch máu đều ẩn ẩn biến thành màu nâu đen. Tiêu Phàm lập tức đem tay phải ba ngón tay khoác lên nàng mạch trên cổ tay, hai mắt khép hờ, ngưng thần bắt mạch. Trọn vẹn một khắc đồng hồ trôi qua, tiêu phàm mới chậm rãi đem ngón tay thu hồi lại từ đầu đến cuối lớn phi nương nương khóe miệng đều mang khinh thường cười lạnh chi ý như thế nào thiên quang lão tổ nhịn không được hỏi mặt mũi tràn đầy lo được lo mất tiêu phàm lắc đầu cổ tay khẽ đảo một viên hàn lóng lánh liếu diệp phi đao nổi lên nhẹ nhàng lắc một cái liền hướng lớn phi nương nương trên cánh tay mạch máu đâm đi vào động tác nhanh như thiểm điện cho dù lớn phi nương nương cũng là nguyên anh trung kỳ cao thủ lại liền mảy may né tránh suy nghĩ cũng không kịp lên phi đao liền đã từ nàng trong mạch máu rút ra, không khỏi sắc mặt hơi đổi một chút. Không đợi thiên quang lão tổ lại cử động hỏi, tiêu phàm đã lấy ra một con toàn thân trong suốt, vài tấc lớn nhỏ bạch ngọc chi chu, nhện nội tạng có thể thấy rõ ràng. Tiêu phàm lập tức đem phi đao bên trên dính lấy kia một giọt máu đen, cẩn thận cho bạch ngọc chi chu cho ăn ăn vào. Bất quá trong chốc lát, bạch ngọc chi chu liền toàn thân phiếm hắc, bụng chỉ lên trời. Bị độc chết. Đạo hữu là chúng độc. Tiêu phàm nhìn một chút bị độc chết bạch ngọc chi chu, lạnh nhạt nói. Lớn phi nương nương nở nụ cười, mỉa mai chỉ ý cực kỳ rõ ràng, thở hào hền nói. Vô luận là ai, đều có thể nhìn ra được, ta là chúng độc. Tiêu phàm nhẹ gật đầu, đối lớn phi nương nương định ý cùng mỉa mai không thèm để ý chút nào, chỉ là nhíu mày nói. Kỳ thật ban đầu, đạo hữu chỉ là bên trong thiên cơ độc. Loại độc dược này, bản thân độc tính cũng không lợi hại, chỉ cần dùng đối chứng giải dược, rất dễ dàng giải. Nhưng thiên cơ độc có một cái rõ rệt nhất đặc điểm, chính là nó khó lường tính. Nếu như tại 7 trong 12 thời thần không ăn vào đối chứng giải dược, độc tính liền sẽ chuyển biến. Lại hoặc là, dùng lộn không đúng bệnh giải dược, giải dược bên trong có độc thành phân, cùng thiên cơ độc hỗn hợp lại cùng nhau, cũng giống vậy ngay lập tức sẽ chuyển biến làm cái khác độc dược. Phiền toái nhất chính là, cái này biến tính sau độc dược, nếu như cùng cái khác độc vật lại hỗn hợp, sẽ còn tiếp tục biến tính, cuối cùng ai cũng không biết, biến thành cái dạng gì độc tính. Tiêu phàm lời còn chưa nói hết, lớn phi nương nương trên mặt mỉa mai chi ý liền biến mất phải không còn một mảnh, hai mắt trợn thật lớn, gắt gao tiếp cận tiêu phàm, lộ ra vẻ khiếp sợ. Nhìn ra nàng chúng độc cũng không khó, là cái lang trung liền có thể nhìn ra được. Nhưng mà tiêu phàm lại là qua nhiều năm như vậy, đầu một cái mới mở miệng liền nói ra nàng trước hết nhất bên trong là thiên cơ độc lang trung. Phải biết nàng cái bệnh này, kéo dài không càng đã hai mươi mấy năm, ở giữa không biết đổi bao nhiêu tên lang trung, dùng không biết bao nhiêu thuốc, thậm chí ngay cả chính nàng đều nhanh quên, mình ban sơ nguyên nhân bệnh là cái gì. Đối những quá trình này, tiêu phàm một mực không hỏi, mới mở miệng liền nói ra thiên cơ độc. Đây chính là bản lĩnh thật sự, tuyệt đối không làm được giả. Thiên quang lão tổ bận biểu tức nói, tiêu đạo hữu nói cực phải, không ít lang chung đều nói chuyết kinh thể nội độc tính kỳ lạ, cần lấy độc trị độc. Nhiều năm như vậy, cũng không biết bọn hắn dùng bao nhiêu độc dược. Như thế nói đến, chuyết kinh thể nội chẳng lẽ không phải tất cả đều là độc dược rồi. Lấy độc trị độc, tại y thuật bên trên là thường có phương thức trị liệu, cũng hữu hiệu quả. Nhưng mà mặc kệ là loại nào lấy độc trị độc, trên bản chất đều là đem mới độc dược đưa tiến vào người bệnh thể nội, đều có di chứng. Khác nhau chỉ là di chứng nghiêm trọng hay không, tiêu phàm khẽ vuốt cằm, nói, trên cơ bản là như thế này, trước mắt lớn phi nương nương thể nội, chỉ ít có 12 loại trở lên khác biệt độc vật trầm tích, có là đơn độc tồn tại, có là mấy loại độc vật hỗn hợp lại cùng nhau, trong đó liền bao quát lần trước lớn phi nương nương dùng qua sáu mắt kim thiềm dịch cái này sáu mắt kim thiềm dịch lấy độc trị độc cố nhiên có thể tạm thời áp chế cái khác độc vật phát tác nhưng bản thân cũng là kịch độc vô so nếu như không có cái khác độc vật tương hỗ chế hành chỉ sợ sớm đã xảy ra vấn đề lớn dù là như thế hiện tại tình hình cũng tuyệt không lạc quan lại không giải độc xin thứ cho tiêu mỗ nói thẳng đó là thật ngày giờ không nhiều thiên quang lão tổ kinh hãi cũng không lo được ngộ linh kỳ lão tổ thận trọng vội vàng nói, tiêu đạo hữu đã biết được bệnh căn, tự nhiên hiểu được trị liệu chi pháp. Còn xin đạo hữu hao tâm tổn trí, vì truyết kinh giải độc. Về phần đã nói xong thù lao, mời đạo hữu yên tâm. Lão phu định không nuốt lời, tiêu phàm nhẹ nhàng lắc đầu, nói, tiền bối, vãn bối không phải tại sao đo thù lao. Lớn phi nương nương thể nội đến cùng có bao nhiêu độc vật, vãn bối dưới mắt cũng không thể hoàn toàn xác định, 12 loại chỉ là đánh giá thận trọng nhất. Xét thấy thiên cơ độc tính đặc thù, muốn cho lớn phi nương nương triệt để giải độc. Bước đầu tiên chính là muốn hoàn toàn xác định lớn phi nương nương độc trong người vật phẩm loại, nhiều ít, tại thể nội sen lẫn tình huống. Bước thứ hai chính là muốn điều phối đối chứng giải dược. Bước thứ ba thì là muốn trong cùng một lúc, vì lớn phi nương nương giải độc. Về thời gian không thể phân trước sau, nhất định phải đồng thời tiến hành. Nếu không, thiên cơ độc cũng có thể xuất hiện cái khác biến tính. Hảo hảo, liền theo đạo hữu lời nói đạo hữu cảm thấy phải làm thế nào vậy liền như thế nào, lão phu tuyệt không phản đối. Tiêu phàm trầm ngâm nói, tiền bối, việc này cực kỳ phức tạp, nhưng lớn phi nương nương bệnh tình nghiêm trọng, hết thảy đều muốn nhanh chóng, dung không được từ từ sẽ đến. Nói thật, vãn bối một người là xa xa bận không qua nổi, ta cần giúp đỡ. Mà lại, ta còn cần rất nhiều chân quý linh dược, những việc này, vãn bối đều không có thời gian tự mình đi xử lý. Không đợi tiêu phàm nói xong, Thiên quang lão tổ đã vung tay lên, nói. Cái này không cần lo lắng, ngươi cần gì, một mực liệt minh ra, hết thảy có lão phu tại. Coi như đem toàn bộ thiên quang thành đều lật quay tới, lão phu cũng nhất định giúp ngươi làm được. Lời nói này phải vinh váo, bất quá lấy thiên quang lão tổ thân phận, nói lời như vậy cũng không coi là bao nhiêu đi quá giới hạn. Được, tiêu phàm cũng 10 điểm gọn gàng, cổ tay khẽ đảo, móc ra một mảnh thẻ tre, dán tại trên chán mình, sau một lát đưa cho thiên quang lão tổ. Mặc dù thiên quang lão tổ vừa rồi phái bộ ngực, hào khí vượt mây, tiếp nhận thẻ tre, thần niệm chi lực nhẹ nhàng quét qua, song mi trong chấp nhoáng dương lên, ánh mắt lóe lên một vòng vẻ giật mình. Tiêu phàm thật đúng là công phu sư tử ngoạm A. Tại cái này thẻ tre bên trong, tiêu phàm liệt ra hơn 100 trồng thuốc vật, trong đó 80 dư loại là phụ trợ dược vật, trên cơ bản đại đa số tiệm thuốc đều có thể phối tề, mặt khác ba mươi mấy loại, liệt ra tại phía trước nhất, dù là thiên quang lão tổ bụng tứ kỳ rộng, cũng có hơn phân nửa là chỉ nghe tên, chưa hề thấy tận mắt, không có chỗ nào mà không phải là chân quý đến cực điểm cực phẩm linh dược, ngày bình thường ngay cả một loại cũng khó khăn nhìn thấy đến. Những linh dược này bên trong bất luận một loại nào, tại thiên quang thành xuất hiện, đều sẽ dẫn phát tranh đoạt, thậm chí trong đó ba loại dược vật, thiên quang lão tổ ngay cả nghe đều chưa nghe nói qua. Hiện tại, tiêu phàm muốn bọn hắn đem cái này ba mười mấy loại hiếm thấy cực phẩm linh dược đều thu thập đủ. Nhất là muốn mạng chính là, tiêu phàm cho thời gian của bọn hắn, chỉ có chỉ là ba tháng tiền bối, mấu chốt là phải nhanh. Thời gian của chúng ta thật phi thường gấp gáp, dù là nhiều trì hoãn một ngày, đều sẽ làm cho lớn phi nương nương thể nội độc tố nhiều một phân nguy hiểm. Nếu thật là kéo tới 3 tháng về sau, vẫn xứng không đủ những dược vật này, dù coi như là vãn bối, cũng là hữu tâm vô lực. Quan trọng, quan trọng, tiêu phàm nghiêm nghị nói, hắn mở ra cái này tờ phương thuốc, cũng chưa chắc tất cả linh dược đều cần dùng đến, có lẽ chân chính phối dược thời điểm, chỉ cần dùng đến trong đó gần một nửa. Mấu chốt ở chỗ, Hắn hiện tại còn không thể hoàn toàn xác định lớn phi nương nương thể nội độc tố đến cùng là cái kia mấy loại, cho nên chỉ có thể đem toàn bộ có thể sẽ dùng tới linh dược đều nghĩ biện pháp trước thu thập tới, lo trước khỏi họa. Về phần giải độc về sau, còn lại linh dược, kia cũng không cần phải khách khí, tự nhiên là về Tiêu Y Thánh vui vẻ nhận. Trong đó có mấy loại linh dược, là Tiêu Phàm tìm kiếm thật lâu đều chưa từng đắc thủ, có lẽ mượn nhờ Thiên Quang lão tổ vị này ngộ linh kỳ đại năng hiển hách uy danh, có thể có không tưởng được thu hoạch những linh dược này tại hắn tiêu y thánh thủ bên trên, tổng so ở những người khác có thể phát huy càng lớn tác dụng. Thiên quang lão tổ giật mình, cũng chỉ là trong nháy mắt sự tình, lập tức cổ tay khẽ đảo, từ chữ vật vòng tay bên trong lấy ra một mặt trắng noãn ngọc bài, phía trên điêu khắc trời thả phong đồ án, linh khí mười phần. Nhìn ra được, đây là một mặt lệnh bài, thiên quang lão tổ đem lệnh bài giao cho bạch bào trắng hán, trầm giọng nói. Tam lang, lập tức triệu tập trong thành tất cả nguyên anh trung kỳ trở lên tu sĩ đến thiên ninh cung nghị sự, bất luận chính ma hai đạo, hạn bọn hắn tại trong vòng một canh giờ tụ họp. Phàm là một canh giờ chưa từng đuổi tới người, hết thảy trục xuất thành đi, vĩnh viễn không cho phép lại về thiên quang thành. Giờ khắc này, nguyên bản ung dung nhau nhã thiên quang lão tổ trên thân, bỗng nhiên bộc phát ra một cỗ trùng thiên bá khí, ngay cả Âu Dương Minh Nguyệt đều không chịu được nhẹ nhàng nhíu mày. Bạch bào tráng hán thần tình trên mặt lại là giật mình lại là hưng phấn, lúc này khẽ khom người, hai tay tiếp nhận lệnh bài, cung cung kính kính đáp. Ây, tiêu đạo hiếu, mặc kệ ngươi muốn cái gì, ta đều sẽ dốc hết toàn lực. Hết thảy đều nhờ ngươi, thiên quang lão tổ đem lệnh bài giao cho bạch bào tráng hán, lập tức quay người hướng tiêu phàm hai tay ôm quyền, làm vái chào, nghiêm túc nói, giọng nói vô cùng nó chân thành. Vãn bối hết sức nỗ lực, tiêu phàm nhấc tay hoàn lễ, nhẹ giọng đáp, bạch bào tráng hán ôm quyền vái chào, quay người chạy như bay. Không lâu sau đó, thiên quang thành lập tức trở nên phi thường náo nhiệt, vô số đạo độn quang, từ trong thành các nơi phóng lên tận trời, cùng nhau hướng về thiên ninh cung vọt tới. Cũng không biết bạch bào tráng hán dùng biện pháp gì, trong chốc lát, liền đem thiên quang lão tổ mệnh lệnh phát đến toàn thành mỗi một góc, mỗi một vị nguyên anh trung kỳ trở lên tu sĩ, đều chiếm được triệu hoán, vội vã hướng thiên ninh cung tụ đến. Trong thành lập tức nghị luận ầm ý, lời đồn nổi lên bốn phía. Truyền đi nhất có cái mũi có mắt, nhiều người nhất tin tưởng lời đồn, nói là giao diện không gian thông đạo bên kia truyền đến tin tức, tiền trạm đại quân tại toa ma giới hành động lọt vào trong mắt ngăn trở, tổn thất nặng nề, cần thất dạ giới lập tức phái càng nhiều binh mã tiếp viện. Vì vậy thiên quang lão tổ lúc này mới khẩn cấp triệu tập tất cả cao giai xây một chút sĩ nghị sự, cấp bách. Một loại khác truyền ngôn, thì là nói, vừa mới bãi binh không bao lâu chính mà đại chiến, lại đem nặng mới mở ra, thiên quang lão tổ mời những này nguyên anh cao thủ tiến đến, là vì tiếp tục bảo trì thiên quang thành trung lập địa vị, không muốn lẫn vào đến chính ma đại chiến bên trong đi. Phàm mỗi một loại này, không phải trường hợp cá biệt. Thấy như vậy tư thế, thích trưởng quỹ quả thực chính là trợn mắt hốc mồm, không biết nên làm thế nào cho phải. Do xét cái chỗ trống, rốt cục đem tiêu phàm kéo qua một bên, thấp giọng nói. Tiêu đạo hiếu, ngươi nhưng phải nghĩ kỹ, cái này ngàn vạn khai không được trò đùa. Lần này, náo ra gây động tĩnh lớn, nếu là còn không thể đem lớn phi nương nương trị hết bệnh, người ta đều nguy hiểm đến tính mạng đừng nhìn thiên quang lão tổ bên ngoài đồng hồ nho nhã tựa hồ rất dễ nói chuyện đó là bởi vì không có người nào thật triệt để chọc giận hắn bởi vì cái gọi là hy vọng càng lớn thất vọng cũng lại càng lớn vạn nhất họ tiêu này ra hỏa hồ suy đại khí nhà mình rơi đầu không sao thích trưởng quý coi như quá oan uổng bất quá thích trưởng quý cũng biết việc đã đến nước này mà kẻ tiêu phàm có hay không như thế năng lực việc này đều đã là ván đã đóng thuyền chỉ có tiến không có lùi Hắn hiện tại chỉ là nghĩ từ tiêu phàm nơi này lại lấy cái thực ngọn nguồn, cũng để cho mình an tâm mấy phân. Tiêu phàm cười cười, nói, thích trưởng quỹ yên tâm, chỉ cần trong vòng 3 tháng có thể đem ta liệt kê dược vật góp đủ, không dám nói 10 đủ 10 nắm chắc, 7-8 chia tính vẫn phải có. Ai nha, ta lo lắng chính là cái này. Người mở ra kia tờ đơn thuốc, cũng thực tế quá hiếm thấy, ta tại chính khí đường nhiều năm như vậy, có mấy vị thuốc, cũng liền nghe đều chưa nghe nói qua. Vậy liền đánh cực một keo đi tiêu phàm ngữ khí, bình tĩnh như trước lạnh nhạt. Tầm bảo đoàn đối tiêu phàm lần này can thiệp vào khen chê không một. Bất quá, trừ thiên diệu tiên tử bên ngoài, cái khác lớn một số người đều đối này xem thường. Không khỏi, đi trêu chọc một tên ngộ linh kỳ tu sĩ làm gì. Chữa khỏi kia thì thiếp bệnh, không trải qua điểm thù lao, chỉ không tốt, phiền phức lại là không ít. Mặc dù thiên quang lão tổ hứa hẹn, chỉ cần chữa khỏi yêu cơ, có thể tùy ý tiêu phàm tiến vào hắn tàng bảo các, chọn lựa một kiện vừa ý bảo vật, cũng có thể từ tiêu phàm mình đưa ra yêu cầu, hắn đến thỏa mãn. Đối với đại đa số tu sĩ mà nói, thiên quang lão tổ cái hứa hẹn này tự nhiên tương đương mê người. Thử nghĩ một vị ngộ linh kỳ lão tổ, lại là thiên quang thành thành chủ, cất giữ bảo vật nhất định bất phàm, nói không chừng còn có pháp bảo cực phẩm, kia là bao nhiêu tu sĩ tha thiết ước mơ bảo vật. Nhưng mà đối với tầm bảo đoàn những người này đến nói, dù coi như là pháp bảo cực phẩm, lực hấp dẫn cũng không lớn lắm. Tầm bảo đoàn 10 người, bao quát tiêu phàm ở bên trong, ai trên thân không có một hai kiện pháp bảo cực phẩm phòng thân thậm chí phỏng chế thông huyền linh bảo đều không phải số ít âu dương minh nguyệt hạo dương bảo kính thần toán từ tiền tài đều là uy lực không tầm thường phỏng chế thông huyền linh bảo về phần tiêu phàm vậy liền lại càng không cần phải nói người mang trọng bảo vô số quả thực chính là cái đa bảo lang quân thân gia như thế hào phóng còn muốn đi ham điểm kia thù lao thực tế tham lam âu dương minh nguyệt một câu liền đem tất cả nghi vấn đều ép xuống quẻ tượng chỉ dẫn thời cơ xuất hiện hợp lấy ngũ hành thần toán thôi diễn chỉ dẫn bọn hắn đi tới thiên quang thành quẻ tượng cuối cùng liền ứng tại thiên quang lão tổ trên thân dạng này cũng không có cái gì tốt phàn nàn nguyên bản mọi người hẳn là toàn lực hiệp trợ tiêu phàm hoàn thành nhiệm vụ nhưng là rất nhanh liền phát hiện bọn hắn căn bản liền không phải tiến vào tay đi toàn bộ thiên quang thành đều bị động viên cơ hồ tất cả mọi người tại vì lớn phi nương nương thu thập những cái kia chân quý hiếm thấy dược liệu thiên quang lão tổ lúc này là thật bỏ hết cả tiền vốn, lập xuống trọng thưởng trọng phạt quy củ. Bọn hắn cái này một đám kẻ ngoại lai, hoàn toàn bị bài xích bên ngoài. Đã như vậy, đoàn người dứt khoát ổn định lại tâm thần, mạo xương phân lợi dụng khoảng thời gian này, trong thành liều mạng thu thập dùng được chi vật, vì ngày sau hành trình làm tốt càng chuẩn bị đầy đủ. Tiêu phàm tự nhiên là bận rộn nhất người, chọn vẹn hoa nửa tháng thời gian, dùng người mấy đầu bạch ngọc chi chu, mới rốt cục tra rõ ràng lớn phi nương nương thể nội tất cả độc tố chủng loại, ẩn núp bộ vị, xét thấy thiên cơ độc tính đặc thù, muốn trị tận gốc lớn phi nương nương, đây là tiền đề. Nếu không sẽ chỉ làm nàng cũ độc chưa hết, mới độc lại sinh. Sau đó tiêu phàm bắt đầu có tính nhắm vào luyện chế thuốc giải độc nước. Không thể là dược hoàn, chỉ có thể là dược chấp, tiêu phàm sẽ lấy ngân châm đâm huyệt phương thức, đem tất cả thuốc giải độc nước đồng thời rót vào lớn phi nương nương thể nội. Dạng này mới có thể bảo chứng đem chỗ có độc tố một lần tính thanh trừ sạch sẽ, thiên cơ độc sẽ không đi cùng cái khác độc dược hỗn hợp, tạo ra mới độc tố. Thiên quang lão tổ tại thiên quang thành cường đại lực hiệu triệu lúc này rốt cục hiển lộ ra, liệt ra tấm kia danh sách thời điểm, ngay cả tiêu phàm chính mình cũng cảm thấy chỉ là 3 tháng. Căn bản liền không khả năng thu tập được nhiều như vậy chân quý dược liệu, trong đó mười mấy loại không phải cỏ cây chi thuộc, nam cực tiên ông linh dược vườn bên trong không cách nào trồng trọt, tiêu phàm vẫn luôn nghĩ chứa đựng một chút làm dự bị. Tại tiêu phàm nghĩ đến, trong vòng 3 tháng, thiên quang lão tổ có thể vì hắn thu tập được dược vật, liền xem như vô cùng ghê gớm, kỳ thật vì lớn phi nương nương chữa bệnh, nhận ra độc tính mới thật sự là mấu chốt. Chỉ cần phân biệt lớn phi nương nương thể nội độc tố chủng loại, đối Tiêu Phàm mà nói, giải độc cũng không khó. Cũng không dùng đến nhiều như vậy dược liệu quý giá, hắn có là thay thế biện pháp. Chỉ bất quá, dược liệu càng chân quý, giải độc hiệu quả càng tốt mà thôi. Cái này ba mười mấy loại linh dược chân quý, nhưng thật ra là Tiêu Phàm vì chính mình chuẩn bị. Nguyên bản lấy Tiêu Phàm làm người tâm tính, hắn sẽ không như vậy đục thủy mạc ngư, nhưng mà đây là đang thất dạ giới, toa ma giới đang cùng thất dạ giới toàn diện khai chiến, hắn từ thất dạ giới ngộ linh kỳ lão tổ trong tay lắc lư điểm đồ tốt, chính là đương nhiên, hoàn toàn không có có gánh nặng trong lòng. Nhưng mà, tại ba tháng đến kỳ thời điểm, thiên quang lão tổ thế mà làm tới 34 chồng linh dược, vẻn vẹn chỉ so tiêu phàm liệt ra danh sách kém hai loại. Mặc dù trong đó đánh chúng phẩm tướng không thật là tốt, dược tính không phải rất thuần, lại cũng đã 10 điểm không tầm thường ngay cả tiêu phàm cũng vì đó cảm thán không thôi, xem ra mặc kệ ở nơi nào, trong tay có quyền thế chính là tốt. Những linh dược này, tự nhiên bị tiêu y thánh không khách khí chút nào vui vẻ nhận, bỏ vào trong túi. Chỉ bất quá tiêu y thánh trung quy là có lương tâm lang chung, trong đó một bộ phân, vẫn là dùng đến vì lớn phi nương nương luyện chế dược tề. Chỉ chớp mắt, lại là một tháng trôi qua, tất cả dược tề rốt cuộc toàn bộ luyện chế hoàn thành. Như là tiêu phàm chỗ tiên đoán như thế, Lớn phi nương nương bệnh tình đã kinh biến đến mức cực kỳ hỏng bét, là chân chân chính chính bệnh nguy kịch, hơi thở mong manh. Trong 4 tháng này, Tiêu Phàm không có cho lớn phi nương nương phục hạ bất luận cái gì dược vật, thậm chí ngay cả nàng lúc trước tại phục bảo mệnh dược hoàn đều ngừng lại. Tiêu Phàm ý kiến rất rõ ràng, bất kỳ cái gì một loại trong dược vật, kỳ thật đều sẽ bao hàm nhất định độc tố. Tại không có triệt để tra rõ ràng lớn phi nương nương thể nội độc tố chủng loại trước đó, ăn bất luận cái gì dược vật cũng có thể dẫn đến trong cơ thể nàng độc tố lần nữa biến tính, sinh ra mới độc tố. Cứ như vậy, vậy liền thật mãi mãi cũng trị không hết. Cho nên cái này 4 tháng, là dựa vào thiêu đốt lớn phi nương nương bản mệnh chân nguyên tại cùng độc vật chống lại, ngạnh giang đến cùng. Đương nhiên, trong lúc đó thiên quang lão tổ cũng không ngừng vì yêu cơ đưa vào chân nguyên pháp lực, bảo vệ kinh mạch của nàng tạng phủ, trợ nàng chống cự độc tố. Dù là như thế, 4 tháng cũng kém không nhiều đã là cực hạt, lại cũng khó có thể kiên trì. Một ngày này, thiên ninh cung mật thất, một cái tiểu xảo tinh xảo pháp trận, sớm đã bố trí xong. Pháp trận trong ương, lóng lánh như hòa sữa hào quang màu trắng, gầy như que củi lớn phi nương nương lẳng lặng phiêu hốt ở giữa không trung, hai mắt khép hờ, tiệp mao lộ ra đặc biệt dài, thấy thiên quang lão tổ từng đợt đau lòng. Hắn tuy là mộ linh kỳ cao nhân, lại cuối cùng vẫn là không thể ngoại lệ. Trong mật thất, trừ hai người bọn họ, cũng chỉ có tiêu phàm. Thiên quang lão tổ sở dĩ xuất hiện ở trong mật thất, cũng không phải đứng ngoài quan sát, hắn cũng là trị liệu người. Tiêu Phàm cần hắn tham dự, tiền bối phải vì lớn phi nương nương khử độc, nhất định phải để nàng hoàn toàn buông lỏng, đồng thời áp chế trong cơ thể nàng tất cả chân nguyên pháp lực, để nàng cơ bản ở vào trạng thái chết giả. Cái này độ, xin tiền bối phải tất yếu nắm giữ tốt, không thể nhẹ một điểm không thể nặng một phân. Cứ việc cũng sớm đã cùng Thiên Quang lão tổ câu thông qua, trong lúc này, Tiêu Phàm hay là trịnh trọng kỳ sự lại tuyên bố một lần. Lớn phi nương nương bản thân chỉ có nguyên anh trung kỳ tu vi, mà lại bệnh nguy kịch, đến dầu hết đèn tắt chi cảnh, bất kỳ cái gì một vị tu vi tinh thâm cùng giai tu sĩ, đều có thể áp chế nàng còn lại không nhiều chân nguyên pháp lực, để nàng không có chút nào kháng cự chi năng. Chỉ bất quá, đã có một vị ngộ linh kỳ tu sĩ có thể thúc đẩy, cần gì phải bỏ vốn chụp kết thúc. Do cái khác người xuất thủ, trong lòng e ngại thiên quang lão tổ, lo được lo mất ở giữa, cái kia độ sẽ rất khó trưởng không đúng chỗ. Lão phu hiểu được tiểu hữu cứ việc yên tâm là xong. Thiên quang lão tổ nhẹ nhàng gật đầu, nói, đối tiêu phàm sương hô, trong bất trí bất giác trở nên thân cận rất nhiều. Tốt, vậy chúng ta liền bắt đầu đi, tiêu phàm gật gật đầu, nghiêm túc nói. Tốt, thiên quang lão tổ chậm rãi đi đến yêu cơ sau lưng, hai tay mở ra, mười ngón duỗi ra, một cỗ to lớn cự lực, bỗng nhiên tại trong mật thất bộc phát ra, nháy mắt đem toàn bộ pháp trận đều bao phủ nó hạ. Tiêu phàm mặc dù đứng tại mấy trượng bên ngoài, cái này có cự lực đối diện tuôn ra đến thời điểm, vẫn như cũ cảm thấy ngực siết chặt, hô hấp lập tức trở nên dồn dập lên. Từ khi hắn tiến giai nguyên anh trung kỳ về sau, cảm giác như vậy thật đúng là rất ít có qua. Thiên quang lão tổ cái này còn không phải đặc biệt nhằm vào hắn mà đến, hắn chỉ là bị tác động đến mà thôi. Ngộ linh kỳ tu sĩ mạnh, quả nhiên danh bất hư truyền. To lớn cự lực tràn vào pháp trận, lớn phi nương nương khe khẽ hừ một tiếng, trên mặt toát ra vẻ thống khổ, nhưng cái này vẻ thống khổ chỉ là thoáng qua liền mất, lập tức liền khôi phục bình tĩnh, khi tất cả người, cơ hồ hoàn toàn biến mất, hoàn toàn không cảm ứng được. Tiêu phàm nhẹ nhàng gật đầu, đây chính là hắn muốn nhìn nhất đến trạng thái, chỉ có tại loại này hoàn toàn không kháng cự dưới tình hình, dược lực mới có thể thuận lợi đến lớn phi nương nương kinh lạc bách hải, tạng phủ chỗ sâu. Tiêu phàm ống tay áo lắc một cái, trong mật thất lập tức hào quang tỏa sáng. Lít nha lít nhít liễu diệp phi đao, từ chữ vật vòng tay bên trong bắn ra, nháy mắt đem pháp trận bao vây lại thiên quang lão tổ ánh mắt quét qua, liền là tính ra nhất thanh nhị sở, tổng cộng là 108 mai liễu diệp phi đao. Chỉ bất quá nguyên bản ngân quang lóng lánh liễu diệp phi đao, dưới mắt đã biến thành đủ mọi màu sắc, tại nguyệt quang thạch ánh sáng nhu hòa chiếu xạ phía dưới, tỏa ra ánh sáng lung linh, tinh mỹ dị thường. Cái này 108 mai liễu diệp phi đao đều đã tại dược chấp bên trong ngâm qua, mỗi một viên phi đao bên trên nhiễm dược chấp đều không hoàn toàn giống nhau, sắp cắm vào lớn phi nương nương thân thể từng cái bộ vị cũng hoàn toàn khác biệt cái kia mai phi đao cắm vào cái nào huyệt vị, đều là trải qua tiêu phàm nhiều lần suy tính, không thể xuất hiện bất kỳ sai lầm nào, nếu không liền có khả năng phí công nhọc sức. 108 mai liễu diệp phi đao, chậm rãi xuyên vào pháp trong trận, vây quanh giả chết lớn phi nương nương chậm chậm xoay tròn. Tật, chốc lát, tiêu phàm miệng bên trong quát khẽ một tiếng, bấm tay gảy nhẹ, một viên tử sắc liễu diệp phi đao, bắn ra, cắm vào lớn phi nương nương huyệt khí hải. Khí hải người, chủ nhân chi nguyên khí sở sinh thứ nhất kim đâm tại khí hải, tự nhiên là muốn chấn trụ nơi đây độc tố hướng cái khác kinh mạch tạng phủ lưu động. Tật, lại là quát khẽ một tiếng, viên thứ hai màu xanh liễu diệp phi đao, cắm vào lớn phi nương nương huyệt bách hội. Tật, thứ ba châm, thẳng vào phía sau lưng đại truy huyệt. Trọn vẹn một canh giờ trôi qua, 108 mai liễu diệp phi đao, mới toàn bộ cắm tiến vào lớn phi nương nương các nơi yếu huyệt. Tiêu phàm trơn bóng trên chán, mồ hôi gợn sóng mà hạ. Cái này trong vòng một canh giờ, trong cơ thể hắn pháp lực, cơ hồ tiêu hao còn hơn một nửa. Bất quá giờ phút này, tiêu phàm lại thở phào một hơi. Trọng yếu nhất khâu hoàn thành, chưa từng xuất hiện cái gì sơ hở. Bốn tháng vất vả, rốt cuộc nhìn thấy hiệu quả, mắt thấy yêu cơ toàn thân ngân quang lóng lánh, 108 mai liễu diệp phi đao chỉ để lại chuôi đao bên ngoài, yêu cơ vẫn như cũ không nhúc nhích, không có bất kỳ cái gì phản ứng, thiên quang lão tổ nhịn không được mở miệng hỏi. Tiêu tiểu Hữu tình hình như thế nào? Tiêu phàm cười cười, từ miệng bên trong nhẹ nhàng phun ra bốn chữ. Đại công cáo thành, nửa tháng sau, thiên ninh cung cửa chính mở rộng, hoa tươi nổ phóng, sáo trúc êm tai. Thiên quang lão tổ đại yến khách và bạn, phàm là thiên quang thành bên trong nguyên anh trung kỳ trở lên cảnh giới tu sĩ, vô luận chính ma hai đạo, đều chiếm được lão tổ mời, đồng loạt chạy tới thiên ninh cung dự tiệc, chúc mừng lớn phi nương nương bệnh thể khỏi hẳn, khôi phục như lúc ban đầu. Tại cái này trên yến tiệc, tiêu phàm tự nhiên thành việc nhân đức không nhường ai nhân vật chính, thiên quang lão tổ tự thân xuất má, đối tiêu tiểu hữu y thuật tôn sùng đầy đủ khen không dứt miệng ngược lại cũng không có người cảm thấy lão tổ ngôn từ khoa trương sớm tại tiêu phàm chính thức vì lớn phi nương nương chữa bệnh trước đó có quan hệ hắn đối lớn phi nương nương trần bệnh cùng muốn chọn lựa phương án trị liệu liền sớm đã tại thiên quang thành bên trong lưu truyền ra cơ hồ tất cả lang trung đều đối này không có chút nào dị nghị ngược lại rất tán thành được gợi ý lớn qua nhiều năm như vậy thiên quang lão tổ mời làm việc nhiều danh y như vậy quốc thủ, không người trị liệu được lớn phi nương nương bệnh trầm kha, cuối cùng, chính là không có biết rõ ràng nương nương bệnh tình. Bắn tên không đích, muốn có thể trị hết nương nương bệnh, kia mới gọi quái sự. Nghe nói nương nương bệnh sở dĩ càng ngày càng nghiêm trọng, chính là bị những cái kia hố hàng lang chung cho hại. Nhưng bất kể như thế nào, lớn phi nương nương trị hết bệnh, thiên quang thành toàn thể lang chung cùng trưởng quý tiệm thuốc, đều thở phào một hơi, từ nay về sau, rốt cuộc không cần nơm nấp lo sợ. Tại cái này thịnh yến phía trên, sau khi khỏi hẳn lớn phi nương nương cũng tự mình lộ mặt, mặc dù vẫn như cũ gầy gò, trên mặt lại nhiều ửng đỏ, toàn thân trên dưới đều tràn đầy sinh cơ bừng bừng. Nàng vốn là nguyên anh trung kỳ tu sĩ, một khi thể nội độc tố sắp xếp chỉ toàn, rất nhanh liền có thể khôi phục lại, cùng thế tục phàm nhân bệnh nặng mới khỏi, vẫn có chút khác biệt. Không ít tu sĩ cấp cao, hay là lần đầu nhìn thấy vị này danh chấn sắc trời biển lớn phi nương nương. Quả thật là xinh đẹp như hoa, huynh quốc huynh thành khó trách thiên quang lão tổ dạng này ngộ linh kỳ đại năng đều vì nàng mê phải thần hồn điên đảo cơm nước không vào tại trận này tiệc lễ trên tiệc thiên quang lão tổ chính thức tuyên bố vì lớn phi nương nương phủ chính không còn là hắn thị thiếp mà là chính thất phu nhân mặc dù cho tới nay lớn phi nương nương liền được sủng ái chuyên phòng đối ngoại danh nghĩa cuối cùng chỉ là một vị như phu nhân thôi đối với một vị nguyên anh trung kỳ cao giai nữ tu mà nói trong lòng vẫn có chút tiếc nuối Bây giờ thiên quang lão tổ xem như toàn mặt mũi của nàng. Có lẽ, cũng là đối với nàng nhiều năm như vậy dẫy dụa bồi hồi tại bên bờ sinh tử một loại đền bù. Ăn uống linh đình, chủ và khách đều vui vẻ. Thưa dịp tử kinh, có người hướng thiên quang lão tổ thỉnh giáo trên việc tu luyện gặp phải nan đề. Đây là cực giai cơ hội, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Thử nghĩ chư vị ngồi ở đây khách nhân, tu là thấp nhất cũng tại nguyên anh trung kỳ trở lên, trên cơ bản sư phụ của bọn hắn sớm đã qua đời. Dưới mắt tu luyện, chỉ có thể dựa vào tự mình tìm tòi. Quyết không phải nói, tu vi đến nguyên anh kỳ, liền sẽ không lại đụng phải trên việc tu luyện nan đề cùng trên tâm cảnh bối rối. Thường thường cấp bậc càng cao tu sĩ, bối rối cùng nan đề cũng càng nhiều. Những này bối rối nan đề không giải quyết, trên việc tu luyện liền lại cũng khó có thể tất tiến vào. Cho nên, người tu chân nhiều khi liền đều giảng cứu đốn ngộ, một khi đốn ngộ. Tu vi lập tức đột bay mãnh tiến vào, chỉ bất quá, cũng không phải người nghĩ đốn ngộ liền có thể đốn ngộ càng nhiều người cả một đời đều vây ở hiện hữu cảnh giới thẳng đến thọ nguyên cuối cùng cũng vô pháp đốn ngộ chỉ có thể không thể làm gì tọa hóa bây giờ thật vất vả có một vị ngộ linh kỳ tu sĩ đang ở trước mắt hơn nữa nhìn đi lên thiên quang lão tổ tâm tình không tồi giờ phút này không thỉnh giáo chờ đến khi nào thiên quang lão tổ quả nhiên rất sảng khoái cho chỉ giáo một trận thịnh yến lập tức biến thành giao lưu tâm đắc nghiên cứu thảo luận đại hội đa số thời điểm là mọi người tranh nhau chen lấn đặt câu hỏi thiên quang lão tổ một một cho giải đáp tiêu phàm dưới mắt còn không cách nào phân rõ thiên quang lão tổ đến cùng là loại cảnh giới nào đoán chừng hẳn là vẫn còn ngộ linh sơ kỳ bất quá thiên quang lão tổ đối với mấy cái này tu luyện nghi vấn giải đáp đã khiến tiêu phàm được ích lợi không nhỏ vô luận như thế nào đây là hắn lần đầu mặt đối mặt nghe ngộ linh kỳ tu sĩ giảng đạo mặc dù tiêu phàm tiến cảnh thần tốc nhưng lấy tâm cảnh lĩnh ngộ mà nói cùng cùng giai tu sĩ xác thực còn có không ít tranh lệch. Lão tổ, nghe nói thủy tổ thánh địa lại có không giống bình thường động tính, không biết phải chăng là thật có việc. Dối bởi bên trong, có người bỗng nhiên mở miệng hỏi. Huyên náo buổi tiệc lập tức liền trở nên an yên tĩnh, ánh mắt mọi người đồng loạt rơi vào thiên quang lão tổ trên mặt, từng cái lộ ra hưng phấn thần sắc mong đợi. Tiêu phàm cũng rất chuyên chú nhìn về phía thiên quang lão tổ. Lần trước đang tàu cao tốc bên trên nghe được có người nhắc lên cái gọi là thủy tổ thánh địa, Tiêu Phàm đến Thiên Quang Thành về sau, liền chuyên môn đi thăm dò duyệt tương quan điển tịch, cứ việc những điển tịch kia ghi chép rất có khuyết đại chi từ, thậm chí càng giống là một bà tai lưu truyền mấy chục ngàn năm truyền thuyết thần thoại, nhưng cũng để Tiêu Phàm âm thầm kinh hãi. Dựa theo thượng cổ điển tịch ghi chép, thất dạ giới là có một vị thủy tổ đại nhân. Vị này thủy tổ đại nhân, kỳ thực chính là một vị trời sinh thánh linh, tên gọi thất giả máng, lại tên máu vải long. Là từ trước tới nay, thất dạ giới đản sinh vị thứ nhất trời sinh thánh linh thất giả mãng loại này trời sinh thánh linh, tiêu phàm vẫn chưa tại Nam Châu Đại Lục trên điển tịch nhìn thấy qua ghi chép liên quan. Theo thất giả giới cổ tịch ghi chép, dù coi như tại huyền linh thượng giới, thất giả mãng cũng là bài danh phía trên thánh linh, là thiên long một loại, đồng thời cũng là đại đa số trời giống chim thánh linh tử địch. Chiến lực cực nó cường hãn, tính cách 10 điểm ngang ngược. Thất giả mãng chưa từng trưởng thành trước đó, là thất giả giới hoàn toàn xứng đáng kẻ thống trị. Bị hậu thế thất giả giới tử tôn tôn kính vì thủy tổ đại nhân. Đến cùng là thất dạ giới lấy thủy tổ mà gọi tên, hay là thủy tổ lấy thất dạ giới làm tên, đã không thể kiểm tra. Nhưng có một chút có thể khẳng định là, vị này thủy tổ đại nhân, cho tới nay tại thất dạ giới còn có rất nhiều người sùng bái cùng tùy tùng. Cho tới nay, thất dạ mãng năm đó sinh ra chi địa, như trước vẫn là thất dạ giới thánh địa. Tại trong truyền thuyết, máu vải long là thất dạ giới thủ hộ thần. Một khi thất dạ giới ở vào nguy hiểm nhất trước mắt, thủy tổ đại nhân liền sẽ từ thượng giới chân thân giáng lâm, ngăn cơn sóng dữ cứu toàn bộ giao diện tại trong nước lửa. Ngay tại mấy vạn năm trước, thất giả giới cùng toa ma giới đại chiến, toa ma giới có một vị siêu cấp đại năng hoành không xuất thế, đem thất giả giới đỉnh giai tu sĩ từng cái đánh cho không ngẩng đầu được lên, thất giả giới từ công chuyển thủ, ngay lúc sắp ngăn cản không nổi, cũng là thủy tổ đại nhân chân thân giáng lâm, đánh bại toa ma giới vị kia siêu cấp đại năng giả, mới cuối cùng giải cứu thất giả giới nguy nan. Đối loại này ghi chép, tiêu phàm chỉ là nửa tin nửa ngờ, thực ở trong đó điểm đáng ngờ rất nhiều, cùng nó nói là lịch sử chuyện cũ, còn không bằng nói là truyền thuyết thần thoại. Nếu như vị này thủy tổ đại nhân thật sự là thất dạ giới từ trước tới nay đản sinh vị thứ nhất trời sinh thánh linh, kia cách này chỉ ít cũng có mấy trăm ngàn năm. Dù coi như là trời sinh thánh linh, cũng không có khả năng sống được lâu dài như vậy, trừ phi thăng tiên. Không là tiên nhân chân chính, ai đều không thể trường sinh bất tử. Một vị sống mấy trăm ngàn năm lâu sinh linh, là không thể tưởng tượng. Mà lại, trưởng thành trời sinh thánh linh chân thân dáng lâm dưới cùng giao diện, cũng tuyệt đối không thể. Giao diện chi lực áp chế, tuyệt không phải thân thể có khả năng tiếp nhận. Bất quá, vô luận những này ghi chép ra sao chờ không thể tin, nhưng có một chút là có thể tin thất giả dạ giới xác thực vẫn tồn tại máu vải long thánh địa. Tiêu phàm tin tưởng, cái gọi là thủy tổ thánh xuất hiện dị thường động tính, sẽ không là hoàn toàn không có lửa thì sao có khói. Vừa nghe đến cái này đặt câu hỏi, nguyên bản còn vẻ mặt tươi cười thiên quang lão tổ sắc mặt bỗng nhiên chìm xuống dưới, Hai mắt tinh quang nhấp nháy, hướng đặt câu hỏi người quét tới, một cỗ uy nghiêm khí tức thấu thể mà ra. Chưa mở miệng, kia đặt câu hỏi người liền dọa đến kinh hồn táng đảm, trên mặt biến sắc. Thủy tổ thánh địa, cũng là có thể tùy tiện nghị luận sao? Chốc lát, thiên quang lão tổ mới trầm giọng quát lớn. Đúng đúng, lão tổ dạy rất đúng, vãn bối biết sai. Người kia liên tục không ngừng khom người cuối người, liên thanh nhận lầm. Chư vị, giao diện đại chiến đã bắt đầu vì tổ thánh địa là chúng ta thất giả giới cần gấp nhất chỗ, mặc kệ nơi đó phát sinh cái gì, tất cả mọi người muốn thủ khẩu như bình, không muốn lung tung nghị luận, càng không cho phép truyền bá lời đồn. Nếu không, tự gánh lấy hậu quả, đều rõ chưa, nói, thiên quang lão tổ ánh mắt nghiêm nghị, tại trên mặt mọi người một quét qua qua. Mặc dù thiên quang lão tổ bình thường 10 điểm ung dung nho nhã, tính tình ôn hòa, một khi thanh ra hiểu linh kỳ lão tổ giá đỡ, lập tức liền uy phong lẫm liệt, trong lòng mọi người đều nghiêm nghị, Đồng loạt cung kính xưng là. Tiêu Phàm thờ ơ lạnh nhạt, nghi ngờ trong lòng càng sâu. Từ Thiên Quang lão tổ trong thần thái, hắn có thể kết luận, có quan hệ thủy tổ thánh địa một chút tình hình, Thiên Quang lão tổ khẳng định là biết đến. Nếu như nói, cái này giao diện có cái gì siêu cấp đại bí mật lời nói, có tư cách nhất tham dự việc, không thể nghi ngờ chính là Ngộ Linh Kỳ đại năng. Bọn hắn mới là cái này giao diện đỉnh cao nhất chiến lực, cũng là cường đại nhất thủ hộ giả. Mà thiên quang lão tổ trịnh trọng như vậy kỳ sự khuyên bảo mọi người, không cho phép nghị luận thủy tổ thánh địa phát sinh hết thảy ngược lại có càng che càng lộ chi ý. Xem ra nơi đó thật đúng là phát sinh chút đặc biệt tình hình, đến mức để thiên quang lão tổ đều cho rằng cần giữ bí mật. Bất quá tiêu phàm rất thức thời không có như vậy phát ra nghi vấn gì. Cái này việc nhỏ xen giữa thoáng một cái đã qua, yến hội lập tức lại trở nên 10 điểm náo nhiệt, trọn vẹn làm ẩm ý mấy canh giờ, mới đều vui mừng mà tán. Đến đây dự tiệc tu sĩ cấp cao vẫn chưa thỏa mãn hướng Thiên Quang lão tổ thi lễ cáo từ, rất nhanh liền đi được sạch sẽ, nhạc hết người đi. Chỉ có Tiêu Phàm lưu lại, là Thiên Quang lão tổ chủ động mời hắn lưu lại, tiểu hữu y thuật thông huyền, ngu phu phụ cảm kích khôn cùng. Thiên Quang lão tổ hồng quang đầy mặt, hướng Tiêu Phàm ôm quyền chắp tay, cười ha hả nói: "Tiêu Phàm mỉm cười hoàn lễ, nói: "Tiền bối quá khách khí, chỉ bệnh cứu người, chính là thầy thuốc vốn phân, đảm đương không nổi tiền bối cảm tạ chi ngôn." Mặc dù như thế, Lão Phu lúc trước ưng thuận lời hứa, nhưng cũng muốn thực hiện mới được. Tiểu Hữu sẽ không muốn để Lão Phu làm nói không giữ lời người A. À. Lớn Phi Nương Nương cũng ở một bên ngầm cười nói. Tiêu Đạo Hữu Thiên Ninh Cung mặc dù so ra kém những cái kia 10.000 năm tông môn như vậy giàu có, ngoại tử bao năm qua đến, cũng có chút tích xúc. Chắc hẳn kia tàng bảo các bên trong, cũng có có thể làm cho Đạo Hữu để mắt đồ vật, Đạo Hữu không ngại đi chọn lựa đồng dạng, cũng coi là ngu phu phụ một điểm tâm ý lúc trước thiên quang lão tổ vì cứu chữ yêu cơ, thế nhưng là tự mình ban xuống treo thưởng, chỉ cần ai có thể trị hết lớn phi nương nương bệnh, liền mặc cho nó tiến vào thiên ninh cung tàng bảo các, tùy ý lấy đi một kiện bảo vật làm thù lao. Bây giờ đến thực hiện lời hứa thời điểm. Thiên quang lão tổ tàng bảo các quy mô không nhỏ, một tổng cộng chia làm ba tầng. Tàng bảo các bên trong bảo vật, cũng là ngũ hoa bát môn. Có pháp bảo, có binh khí, có kỳ chân, có công pháp bí kíp, còn có linh đan diệu dược, không phải trường hợp cá biệt nhưng có thể khẳng định là những ngày kỳ chân dị bảo đều là thiên quang lão tổ mình nhất thời không dùng được hắn nhất tiện tay bảo vật tất nhiên vì thân mang theo tầng thứ nhất bảo vật nhiều nhất tự nhiên cấp bậc cũng thấp nhất bất quá tiêu phàm cũng không có đối với mấy cái này đê dai bảo vật chẳng thèm ngó tới cái này dù sao cũng là một vị ngộ linh kỳ lão tổ tàng bảo các cái gọi là cao giai đê giai cũng là dựa theo thiên quang lão tổ tầm mắt đến phân loại có lẽ tại ngộ linh kỳ lão tổ trong mắt chỉ là thứ bình thường tại nguyên anh tu sĩ trong mắt, lại là khó gặp trí bảo. Bảo vật chưa chắc uy lực càng mạnh càng tốt, mảnh bàn về đến, tự nhiên là thích hợp nhất chính mình bảo vật tốt nhất. Thiên quang lão tổ tự mình cùng đi tiêu phàm cùng một chỗ chọn lựa bảo vật. Mắt thấy tiêu phàm tại tầng thứ nhất liền dừng lại không ít thời điểm, không khỏi âm thầm gật đầu. Cái này hậu sinh quả nhiên làm việc kín đáo, không phải loại kia bay dương nhảy thoát tính cách. Vượt quá thiên quang lão tổ ngoài ý liệu chính là tiêu phàm ánh mắt càng nhiều dừng lại tại những cái kia công pháp trên bí kíp thậm chí không ít ma đạo quỷ tu công pháp, hắn đều sẽ nhìn một chút, tìm hiểu một chút. Cái này đã nói lên, tiêu phàm mình khả năng ủng có không ít thượng giai bảo vật, đối thành phẩm pháp bảo cùng binh khí cũng không phải là hết sức cảm thấy hứng thú. Tiêu phàm đúng là tại thừa cơ hiểu rõ thất dạ giới công pháp. Hắn hiện tại hãm tại cái này dị giới tha hương, còn không biết lúc nào có thể trở lại toa ma giới đi, thời khắc cũng có thể cùng thất dạ giới tu sĩ giao thủ, đối với chỗ này tu chân giới công pháp hiểu rõ hơn một chút, tuyệt đối không hỏng chỗ trọn vẹn tại tầng thứ nhất dừng lại gần nửa canh giờ, tiêu phàm mới chậm rãi đi đến tàng bảo các tầng thứ hai. Tầng thứ hai bảo vật, đơn thuần từ linh áp ba động liền có thể nhìn ra được, xác thực so tầng thứ nhất bảo vật cao hơn ngăn chút. Tiêu phàm vẫn quy củ cũ, chỉ nhìn, không chọn, đã chỉ có thể tại trong số những bảo vật này tuyển lựa đồng dạng, đương nhiên phải trải qua cẩn thận so với, chọn lựa đồng dạng mình cần nhất. Tầng thứ ba bảo vật liền muốn ít hơn nhiều, hết thảy chỉ có tám dạng. Mỗi một dạng bảo vật đều không thể coi thường, chỉ ít đều có pháp bảo cực phẩm đẳng cấp. Trong đó có hai loại pháp bảo, thiên quang lão tổ thậm chí tự mình biểu diễn bọn chúng uy năng, cực kỳ cường đại, dù coi như tại pháp bảo cực phẩm bên trong, cũng có thể xưng bên trên các loại, uy lực kinh người. Không thể nghi ngờ, thiên quang lão tổ là hy vọng tiêu phàm có thể tại hai kiện pháp bảo kia chi bên trong chọn một dạng. Nhìn ra được, thiên quang lão tổ là thật tâm thành ý muốn cảm giác tạ tiêu phàm. Không hy vọng tiêu phàm lãng phí cơ hội này. Bất quá tiêu phàm mặc dù cũng có chút tâm động, vẫn kiên trì muốn đem tầng thứ ba mỗi một dạng bảo vật đều nồi đất tuyển một lần. Phía trước bảy cái bảo tàng trên kệ trưng bày bảo vật, trên cơ bản đều cơ bản giống nhau, tiêu phàm ra ngoài hiếu kỳ, đối mỗi một dạng bảo vật đều thưởng thức một phen. Nhất là một thiên thất dạ giới chính đạo tông môn công pháp luyện thể, để tiêu phàm ngừng chân thật lâu. Mặc dù chưa từng đọc hiểu toàn văn, vẻn vẹn chỉ là nhìn chương mở đầu cùng một đoạn ngắn chính văn, liền đã để tiêu phàm âm thầm gật đầu không thôi cái này thất dạ giới công pháp luyện thể, quả nhiên cùng toa ma giới rất là khác biệt, nhưng lại có 10 điểm chỗ độc đáo. Có thể nói mỗi người một vẻ, cứ việc vô cực long tượng công đã là toa ma giới một cùng một cực phẩm công pháp luyện thể, nếu như có thể đem cái này thất dạ giới luyện thể thuật cũng hỗn hợp đi vào, nói không chừng sẽ có không tưởng được hiệu quả. Nếu không được cũng có thể làm cái tham khảo tác dụng, bởi vì cái gọi là nó núi chi thạch có thể công ngọc. Tiêu phàm kém chút liền định lấy đi bản này công pháp bất quá nhìn một chút cách đó không xa cái thứ tám bảo tàng đỡ, rốt cục vẫn là đem công pháp để xuống, chậm rãi hướng na bên cạnh đi tới. Cái thứ tám bảo tàng trên kệ đặt vào một cái không chút nào thu hút hộp ngọc, nhìn qua cực kỳ cổ kính xa xưa, chỉ ít cũng có mấy ngàn năm lịch sử. Đồ vật trong này, đến cùng để làm gì đồ, nói thật, liên lão phu đều không phải như vậy minh bạch. Bất quá có thể khẳng định là, trong đó có một mảnh là địa đồ. Tiêu phàm chưa mở ra cái kia hộp ngọc, thiên quang lão tổ liền vuốt sâu mở miệng nói ra. Lời này có chút hiếm lạ, đã ngay cả người cũng không biết rốt cuộc là thứ gì, làm sao lại xem như bảo bối, như vậy trân trọng thu trốn ở chỗ này. Thiên Quang lão tổ lập tức liền giải đáp tiêu phàm nghi ngờ trong lòng, nói: Mặc dù lão phu cho tới nay chưa biết được cái này trong hộp đồ vật chân thực công dụng, nhưng có thể khẳng định, tất nhiên không thể coi thường. Lúc trước lão phu đạt được cái này hộp ngọc, thế nhưng là phí sức chín châu hai hổ. Cái này trong hộp đồ vật, nếu thật là không dùng được năm đó người kia cũng sẽ không liều mình che chở. Dù là tiêu phàm nhất quán chấn định, nghe thiên quang lão tổ chi ngôn, lòng hiếu kỳ cũng lập tức liền bị câu lên. Ngay cả một vị ngộ linh kỳ tu sĩ đều không hiểu rõ đồ vật, đến cùng là loại nào bảo vật. Khi tiêu phàm mở ra kia cổ kính xa xưa hộp ngọc thời điểm, lập tức liền sửng sốt. Trong hộp ngọc, có hai dạng đồ vật, một loại trong đó, hắn cực kỳ quen thuộc, đúng là hắn đã từng thấy qua ngọc bài, bên trên khắc rõ tìm kiếm thiên hương ngọc lộ địa đồ lúc trước bọn hắn đã được đến bốn mảnh, đây là mảnh thứ năm. Mặc dù còn không có đem ngọc bài bên trong địa đồ kích phát ra đến, tiêu phàm đã có thể khẳng định, đây chính là bọn họ đang tìm thiên hương ngọc lộ tàng bảo đồ. Khó trách quẻ tượng chỉ dẫn bọn hắn đi tới thiên quang thành, cuối cùng thời cơ xuất hiện tại thiên ninh cung, quả thật không giả. Nhưng mảnh này chân quý địa đồ, lại cũng không phải khiến tiêu phàm giật mình đồ vật, thậm chí, hắn chỉ nhìn ngọc bài một chút, ánh mắt liền lập tức bị trong hộp ngọc khác một vật hấp dẫn kia là một chiếc nhẫn, màu sắc xanh nhạt, tạo hình cổ pháp vô hoa, nhìn qua không có bất kỳ cái gì chỗ đặc biệt, liền là một cái phổ thông phỉ thúy ngọc giới. Nhưng mà nhìn thấy cái này mai ngọc giới nháy mắt, tiêu phàm thật giống như trong chốc lát bị người chế trụ mạch môn, không nhúc nhích. Tạo hóa giới, tiêu phàm kém chút lên tiếng kinh hô, vô cực môn chấn giáo tam bảo càn khôn đỉnh, huyền vũ giáp, tạo hóa giới. Trong đó càn khôn đỉnh cùng huyền vũ giáp đều tại tiêu phàm trong tay, mà tạo hóa giới cũng chỉ có một cái hàng nhái, chính phẩm sớm tại nhiều năm trước liền đã mất đi. Cùng càn khôn đỉnh huyền vũ giáp khác biệt, người xưa kể lại, tạo hóa giới mới là vô cực môn trưởng giáo chân nhân tín vật. Có được càn khôn đỉnh cùng huyền vũ giáp, cũng không nhất định là trưởng giáo, cũng có thể là trong môn những cao nhân khác. Nhưng tạo hóa giới, lại nhất định về trưởng giáo trưởng quản. Ai có được tạo hóa giới, người đó là vô cực môn không thể tranh cãi trưởng giáo chân nhân. Chỉ ít tại năm đó, tạo hóa giới chưa từng di thất trước đó, quy củ vẫn luôn là như thế. Đương nhiên, đa số thời điểm, càn khôn đỉnh cùng huyền vũ giáp cũng đều là từ trưởng giáo chân nhân trưởng quản. Tiêu phàm có nằm mơ cũng chẳng ngờ, vậy mà lại ở đây nhìn thấy tạo hóa giới. Đương nhiên, hắn còn không thể xác định đây có phải hay không là thật tạo hóa giới, vừa mới chỉ là một loại trực giác mà thôi. Dù sao chính hắn cũng chưa bao giờ thấy qua tạo hóa giới, thậm chí ngay cả vô cực môn trong biển tịch, đối cái này mai trưởng giáo tín vật chiếc nhẫn cũng giới thiệu phải không nhiều. Trung Quy đã di thất rất nhiều năm, tạo hóa giới đến cùng là loại nào bộ dáng, có chút công hiệu thần kỳ gì, hậu bối vô cực môn người, đã biết không nhiều. Tiêu phàm chẳng qua là cảm thấy, cái này mai màu xanh nhạt hào không bóng sáng ngọc giới, cùng trong tay hắn phỏng chế tạo hóa giới, có phần giống nhau đến mấy phần. Nhưng là, hắn rất tin tưởng trực giác của mình, mỗi một vị thuật sư, đều tin tưởng trực giác, đây là bọn hắn điểm giống nhau. Tiêu phàm thần sắc biến hóa, tự nhiên không gạt được thiên quang lão tổ, thấy thế hơi kinh ngạc, hỏi. Thế nào, tiểu hữu biết chiếc nhẫn kia cùng địa đồ lai lịch. Qua nhiều năm như vậy, thiên quang lão tổ vô sự thời điểm, liền muốn nghiên cứu một chút hộp ngọc này bên trong hai dạng đồ vật, chủ yếu là nghiên cứu chiếc nhẫn. Kia ngọc bài xác định không thể nghi ngờ là một bức bản đồ, nhưng chỉ là rất ít một bộ phân, cũng không phải là địa đồ toàn bộ. Cái này mai nhạt chiếc nhẫn màu xanh lục, thật đúng là để thiên quang lão tổ hao phí không ít tâm huyết, đến cũng không có nghiên cứu ra cái thành tựu tới chiếc nhẫn kia tựa như là cái phổ thông ngọc giới đối với hắn các loại thăm dò đều tuyệt không phản ứng cái này làm cho thiên quang lão tổ rất mất mặt đường đường ngộ linh kỳ lão tổ vậy mà tại một chiếc nhẫn trước mặt thuốc thủ vô sách nhiều lần vấp phải chắc trở về sau thiên quang lão tổ cũng dần dần nhạt tâm tư đem chiếc nhẫn cùng ngọc bài đều đem gác xó lại không để ý tới không nghĩ tới tiêu phàm nhìn thấy hai thứ đồ này lại lộ ra giống như đã từng quen biết thân sắc tiêu phàm vội vàng nói Vãn bối đối chiếc nhẫn kia cùng địa đồ lai lịch cũng không rõ ràng lắm, chỉ là nhớ mang máng, giống như tại một bản cổ tịch bên trên gặp qua chút vụn vụn vặt vặt ghi chép, cũng không biết phải chăng là xác thực. Lời này tự nhiên là nghĩ một đằng nói một nẻo, cũng không thể nói cho thiên quang lão tổ, chiếc nhẫn kia có thể là bọn hắn vô cực môn bảo vật trấn giáo A. Thất dạ giới cùng toa ma giới dù nhưng đã có thật nhiều năm chưa từng liên hệ qua, nhưng vô cực thiên tôn cái tên này, tại thất dạ giới lại là đại danh đỉnh đỉnh, cơ hồ cùng bọn hắn thủy tổ đại nhân tương xứng chính là cái này toa ma giới siêu cấp nghiêu nhân, tại năm đó từng đem bọn hắn thất giả giới ngộ linh kỳ các lão tổ cả đám đều đánh cho không ngẩng đầu được lên, cơ hồ là dựa vào lực lượng một người, ngạnh sinh sinh đem mặt khác mấy cái giao diện đều chân áp lại, cuối cùng kết thúc giao diện đại chiến. Chỉ bất quá, tiêu phàm làm không rõ ràng chính là, nếu như cái này nhạt chiếc nhẫn màu xanh lục, thật sự là tạo hóa giới lời nói, lại là thế nào xuất hiện tại thất giả giới. Có lẽ, đó cũng không phải thật tạo hóa giới, chỉ là nhìn qua có điểm giống mà thôi. Thiên Quang lão tổ tựa hồ cũng nhìn ra được, Tiêu Phàm không có hoàn toàn nói thật, hẳn là giấu giếm cái gì, nhưng cũng chưa truy cứu. Bảo vật loại hình, hắn thực tế đã có được không ít, lại nhiều ra đồng dạng đến, cũng không có gì tác dụng quá lớn. Đã Tiêu Phàm không chịu nói, cái kia cũng không quan trọng. Tiền bối, cái này trong hộp hai dạng đồ vật, vãn bối đều muốn lấy đi, không biết tiền bối phải chăng cho phép. Tiêu Phàm lập tức làm ra quyết định, bất kể có phải hay không là thật tạo hóa giới, lấy trước đi lại nói trở lại trong nhà, mới hảo hảo nghiên cứu không muộn. Dù coi như không là thật tạo hóa giới, chỉ muốn cầm tới kia mảnh đất đồ, cũng không tính ăn thiệt thòi, huống chi, thiên quang lão tổ sớm đã vì hắn thu tập được không ít linh dược. Đối rất nhiều người mà nói, kia đều là bảo vật vô giá. Chuyến này thù lao, sớm đã đầy đủ, thiên quang lão tổ không chút do so dự, khoát tay chặn lại nói. Đã tiểu hữu coi trọng thứ này, lấy đi là được. Vị lão tổ này, không phải tiểu bên trong tên hẹp hòi đa tạ tiền bối trọng thưởng, vãn bối cảm kích. Tiêu phàm khẽ cười nói, lần nữa đối thiên quang lão tổ cúi đầu làm lễ, liền là không khách khí ống tay áo lắc một cái, đem hộp ngọc thu tiến vào mình chữ vật vòng tay. Thiên quang lão tổ vuốt vuốt sợi dâu, gật đầu cười. Trở lại động phủ, kia phiến gánh chịu vô số đại tu sĩ mơ ước ngọc bài, bị tiêu chân nhân không khách khí chút nào ném ở một bên, trực tiếp từ trong hộp ngọc lấy ra như vậy màu xanh nhạt ngọc giới, nhẹ nhàng bóp tại tay trái ngón cái cùng ngón trỏ ở giữa, dơ lên trước mắt, Quan sát tỉ mỉ, ngọc giới yên lặng, không kêu không gấp, từ thong rong cho, khí chất lạnh nhạt. Thật sự, tiêu phàm liền cảm ứng được ngọc giới loại này thong rong bình tĩnh. Giờ này khác này, chiếc nhẫn kia phản phất sống tới, cùng tiêu phàm ở sâu trong nội tâm, có một loại nào đó thần kỳ câu thông. Tiêu phàm nghĩ nghĩ, cổ tay khẽ đảo, lấy ra một cái khác với chiếc nhẫn màu xanh lục. Chiếc nhẫn này, kiểu dáng cùng màu xanh nhạt ngọc giới không sai biệt lắm, chỉ là lộ ra muốn tân chiều một chút. Mặt nhẫn tỏa ra ánh sáng lung linh, thủy lục oánh oánh, lộ ra cực kỳ lộng lẫy chói mắt, vừa nhìn liền biết là thượng phẩm. Đây là vô cực môn mô phỏng tạo hóa giới, từ trên địa cầu lịch đại vô cực môn trưởng giáo chân nhân truyền thừa xuống, đến tiêu phàm trong tay. Cũng là vô cực môn trưởng giáo chân nhân tiêu chí. Tiêu phàm đem phỏng chế tạo hóa giới cùng màu xanh nhạt ngọc giới đặt ở cùng một chỗ, nghĩ phải cẩn thận so sánh một chút khác biệt, ai biết ngay sau đó để người không tưởng tượng được tình hình liền xuất hiện. Một cỗ tinh thuần linh lực bỗng nhiên từ phòng chế tạo hóa trong nhẫn trực thấu mà ra, bị màu xanh nhạt ngọc giới trong chớp nhoáng liền hút vào. Còn không có cùng tiêu phàm lấy lại tinh thần, nguyên bản tỏa ra ánh sáng lung linh, trói lọi trói mắt phòng chế tạo hóa giới, lập tức liền trở nên ảm đạm vô quang, bỗng nhiên mất đi linh khí, thậm chí phỉ thúy mặt ngoài đều xuất hiện từng đạo khe hở, đồng thời ngay tại hướng bốn phía khuếch tán. Răng rắc một tiếng vang nhỏ, phòng chế tạo hóa giới từ đó phá tan đến, hóa thành một đống mảnh vụn, tán rơi xuống đất cái này mai vô cực môn trưởng giáo chân nhân tín vật cứ như vậy hủy hủy phải đột nhiên như thế không hiểu thấu như là hấp huyết quỷ đồng dạng hấp thu phỏng chế tạo hóa giới tinh hoa ngọc giới lại như trước vẫn là bộ kia giản dị tự nhiên bộ dáng không hề có động tĩnh gì phảng phất phỏng chế tạo hóa giới làm tổn thương cùng nó không có chút nào liên quan tiêu phàm giật mình qua đi trong mắt tinh quang lấp lóe một sợi hạo nhiên chính khí nhẹ nhàng đưa vào ngọc giới bên trong hay là không hề có động tĩnh gì nhưng tiêu phàm có thể rõ ràng mà cảm ứng được kiệt sợi hạo nhiên chính khí là bị ngọc giới hấp thu cũng không có tiết ra ngoài cái này nhìn qua thổ lý thổ khí ngọc giới lại phảng phất là cái hang không đáy không có gì không thôn phệ có chút y tứ tiêu phàm khẽ vuốt cằm không chút do dự đem càng nhiều hạo nhiên chính khí hướng ngọc trong nhẫn rót đi vào nhưng mà rất nhanh tiêu phàm trong lòng liền bắt đầu có chút lo sợ bất an đối với tiêu phàm mà nói đây tuyệt đối là cực kỳ hiếm thấy hắn phát hiện Ngọc giới thật là hang không đáy, vô luận hắn đưa vào bao nhiêu hạo nhiên chính khí. Ngọc giới đều chiếu đơn thu hết, không có bất kỳ cái gì tràn đầy tình hình. Bất quá trong chốc lát, tiêu phàm thể nội chân nguyên pháp lực, liền có hai ba thành rót vào ngọc giới bên trong. Đây là cái cực kỳ kinh người tỷ lệ, lấy tiêu phàm chân nguyên pháp lực hùng hậu, cái này hai ba thành tỷ lệ pháp lực, trọn vẹn so phổ thông cùng giai tu sĩ sáu bảy thành pháp lực còn muốn hùng hồn được nhiều. Nói cách khác, cái này ngọc giới có thể dễ như trở bàn tay đem một tên phổ thông nguyên anh trung kỳ tu sĩ hút khô. Đáng sợ là, ngọc giới như trước vẫn là một bộ vững như bàn thạch dù bận vẫn ung dung bộ dáng, tựa hồ điểm này chân nguyên pháp lực, căn bản liền không để vào mắt. Lo sợ về sau, tiêu phàm lập tức trở nên vừa mừng vừa sợ, vô cực môn điển tịch ghi chép, tạo hóa giới lớn nhất công năng, chính là chứa đựng thiên địa linh khí, đại lượng chứa đựng linh khí, sau đó có thể căn cứ chủ nhân cần, lại liên tục không ngừng phóng xuất ra đơn giản đến nói, tạo hóa giới là một cái có thể tùy thân mang theo cỡ nhỏ linh nhãn. Tựa hồ phẩm tướng cực dai cao dài linh thạch, cũng có công năng như vậy. Nhưng mà tạo hóa giới cùng cỡ nhỏ linh nhãn cùng cao dai linh thạch khác biệt lớn nhất ở chỗ, tạo hóa giới phóng thích linh lực là không có mạnh yếu hạn chế, nói cách khác, có thể trong nháy mắt đem tu sĩ thể nội tiêu hao sạch sẽ pháp lực bổ đầy. Mà bất luận cái gì linh nhãn linh thạch phóng xuất ra linh lực, đều nhất định phải một chút xíu hấp thu luyện hóa, cần một quãng thời gian không ngắn, mới có thể chậm rãi đem tiêu hao hầu như không còn pháp lực bổ đến tràn đầy trạng thái. Ngày bình thường này cũng không quan trọng, nhưng tại kịch liệt chém giết thời điểm, bị hụt pháp lực lại là tối kỵ. Tu sĩ cấp cao sở dĩ so cấp thấp tu sĩ càng mạnh, chứ có thể trong nháy mắt phóng thích càng cường đại uy năng bên ngoài, có thể liên tục không ngừng phóng xuất ra càng nhiều càng hùng hậu pháp lực, cũng là nguyên nhân một trong. Dưới tình huống bình thường, một tên trung kỳ tu sĩ nếu như muốn cùng một tên hậu kỳ tu sĩ đánh đánh lâu dài, vô luận như thế nào đều là đánh không lại. Nhưng nếu như, có tạo hóa giới nơi tay, vậy coi như khó nói. Chỉ cần trung kỳ tu sĩ không có bị hậu kỳ đại tu sĩ một kích mất mạc, đơn thuần đánh đánh lâu dài lời nói, có tạo hóa giới liên tục không ngừng bổ sung chân nguyên pháp lực, cuối cùng hưu chết vào tay ai, cũng còn chưa biết. Cái này còn vẻn vẹn chỉ là tạo hóa giới công dụng một trong, tạo hóa giới còn có rất nhiều công hiệu thần kỳ, là trong cổ tịch cũng không từng kỹ càng ghi lại, chỉ nói thần diệu vạn đoan, khó mà nói hết. Trước mắt cái này ngọc giới, Thật là có điểm tạo hóa giới hương vị đâu? Chỉ bất quá, liền dưới mắt Tiêu Phàm lại không cách nào xác định, chiếc nhẫn kia đến cùng phải hay không tạo hóa giới. Bởi vì hắn cảm thấy, dù coi như mình đem toàn thân pháp lực một tia không dư thừa đều rót vào ngọc giới bên trong, ngọc giới cũng sẽ không có mảy may biến hóa. Như thế suy nghĩ, trong chốc lát, Tiêu Phàm thể nội đã có một nửa chân nguyên pháp lực biến mất không thấy gì nữa. Tiêu Phàm bỗng nhiên cắn răng một cái, bỗng nhiên từ chữ vật vòng tay bên trong lấy ra một cái cổ dài bình ngọc. Cái này bình ngọc cùng tạo hóa giới đồng dạng, bên trên khắc hỏa hoa văn cực kỳ cổ phác, chính là chứa ngân rực lôi bằng tinh huyết kia bình ngọc. Cái này tràn đầy một bình tinh huyết, đã chỉ còn lại có một nửa, một nửa khác, tại phục sinh biển kiêu hải cốt thời điểm dùng đi. Tiêu phàm đã từng hai lần sử dụng lôi bằng tinh huyết cưỡng ép kích phát thể nội lôi bằng nội đan uy năng, để cảnh giới của mình bỗng nhiên lên cao một hai cái bậc thang, diệt sát cường địch. Chỉ bất quá sau đó đều bản thân bị trọng thương, cần thời gian rất lâu điều dưỡng mới có thể chậm rãi phục hồi như cũ dưới mắt tự nhiên cũng không có đến muốn liều mạng thời điểm nhưng mắt thấy một viên cao độ hư hư thực thực tạo hóa giới ngọc giới đang ở trước mắt lại không thể cuối cùng xác định tiêu phàm vô luận như thế nào đều không cam tâm nếu như là khác bảo vật cũng liền thôi nhưng tạo hóa giới lại là vô cực môn chấn giáo tam bảo một trong vô cực môn trưởng giáo chân nhân tín vật chuyện này không phải hiểu rõ không thể dù là vì thế trả giá chút đại giới cũng không lo được cũng may hắn hiện tại cũng không phải là đứng trước sống còn quan trọng trước mắt không cần liều mạng chỉ cần thoảng qua lấy một điểm ngân rực lôi bằng tinh huyết kích phát nội đan uy năng đem trong nội đan ẩn chứa trời sinh thánh linh khổng lồ vô so sinh mệnh tinh hoa dẫn suốt một chút xíu tới rót vào cái này ngọc giới bên trong nhìn xem rốt cuộc sẽ phát sinh cái dạng gì phản ứng hắn tin tưởng dù coi như cái này ngọc giới thật là một cái hang không đáy trời sinh thánh linh sinh mệnh tinh hoa cũng đủ để đưa nó lấp đầy trưởng thành ngân dược lôi bằng nguyên vốn cũng không thuộc về cái này giao diện. Tiêu phàm ánh mắt, tại cổ dài trên bình ngọc dừng lại một lát, trên mặt vẻ trần chờ dần dần biến mất, rốt cục hạ quyết tâm. Lấy cảnh giới bây giờ của hắn, mặc dù nuốt lôi bằng tinh huyết vẫn như cũ còn ẩn chứ không nhỏ phong hiểm, nếu như chỉ nuốt cực ít một điểm, lại thiện thêm dẫn đạo, liệu tất nguy hiểm cũng sẽ không quá lớn. Dù coi như đối thân thể hơi bị tổn thương, cũng có thể trong khoảng thời gian ngắn khôi phục như lúc ban đầu. Bình ngọc nắp bình mở ra, một cỗ cực kỳ nồng đậm mùi máu tanh liền bay thẳng mà ra, Tiêu Phàm ngón tay búng một cái, một viên đậu xanh lớn nhỏ đỏ thắm huyết châu. Từ bình ngọc miệng bình bắn ra, lóng lánh cực kỳ diễm lệ quang trạch, tựa như tinh khiết nhất hồng bảo thạch. Tiêu Phàm lập tức đắp lên nắp bình, đem cổ dài bình ngọc thu hồi chữ vật vòng tay. Sau đó nâng tay khẽ vẫy, viên kia tiểu tiểu huyết châu liền ngoan ngoãn bay đến trước mặt hắn. Tiêu Phàm duỗi ra hai tay, hạo nhiên chính khí thấu thể mà ra, đem huyết châu lơ lửng tại hai tay ở giữa, tinh lóng lánh dần dần hóa thành một đoàn mỹ lệ hoa hồng sắc huyết phụ, một chút xíu bị tiêu phàm hai tay hút thu vào, toàn bộ quá trình, trọn vẹn tiếp tục 30 phút sau tả hiếu. Tiêu phàm tận khả năng để kích phát quá trình trở nên càng thêm ôn hòa nhu yển một chút. Dù là như thế, đến lúc cuối cùng một tiêu huyết phụ cũng bị hấp thu về sau, tiêu phàm nguyên bản gương mặt trắng noán, nháy mắt trở nên hồng quang đầy mặt, thanh tịnh trong đôi mắt, hiện ra mấy sợi đỏ thắm tơ máu, khí tức cả người, bỗng nhiên trở nên cuồng bạo vô so. Cứ việc Tiêu Phàm đang cật lực khống chế cùng dẫn đạo lôi bằng tinh huyết, trong nội đan ẩn chứa mạnh đại thánh linh sinh mệnh bản nguyên, hay là trong nháy mắt liền bị kích phát ra đến. Tiêu Phàm khí tức, dễ như trở bàn tay đột phá nguyên anh trung kỳ trạng thái đỉnh phong, nhất cử bước vào hậu kỳ cảnh giới, một cỗ khổng lồ vô so linh lực, từ trong cơ thể hắn trực thấu mà ra. Nhất là khiến người sợ hãi chính là, loại này tăng lên vẫn còn tiếp tục, tốc độ cực nhanh, thậm chí để người không chút nghi ngờ không lâu sau đó, tiêu phàm có khả năng đạt tới nguyên anh hậu kỳ cảnh giới đại thành. Nguyên bản yên lặng đợi tại một bên ngọc giới, tựa hồ nhận một loại nào đó hấp dẫn, bóng xanh nhoáng một cái, liền đến phụ cận. Tiêu phàm không chút do dự, duỗi tay nắm lấy ngọc giới, thể nội sôi trào mãnh liệt vô tận linh lực, phảng phất lập tức tìm được phát tiết lỗ hồng, tranh nhau chen lấn, hướng về ngọc giới bên trong chen chúc mà đi. Tiêu phàm trên trán mồ hôi lạnh gợn sóng mà xuống, dốc hết toàn lực, khống chế thể nội chân nguyên pháp lực, để bọn chúng theo quy củ đến, không đến mức như ong vỡ tổ lộn xộn. Bất quá nhiệm vụ này hiển nhiên thật không tốt hoàn thành, cuối cùng vẫn là để tiêu phàm kinh mạch thụ thương. Nếu không phải ngọc giới hấp lực quá lớn, chỉ sợ cũng không chỉ chỉ là kinh mạch thụ thương. Tiêu phàm thậm chí có thể cảm nhận được rõ ràng, ngân dược lôi bằng trong nội đan ẩn chứa năng lượng thật lớn, chính bằng tốc độ kinh người hướng ngọc giới bên trong chuyển di, thậm chí một trận xuất hiện linh lực không tốt tình hình. Tiêu phàm quả thực trợn mắt hốc mồm, chẳng lẽ? không ngớt sinh thánh linh sinh mệnh tinh hoa, đều lấp không đầy chiếc nhẫn này. Mà kia một viên nhỏ huyết châu bên trong năng lượng ẩn chứa, cũng chẳng mấy chốc sẽ tiêu hao hầu như không còn. Tiêu phàm tin tưởng, trong bình ngọc mỗi một giò tinh huyết, đều là ngân rực lôi bằng chỗ tinh hoa, nếu không, thủy tổ sẽ không đem nó trân trọng cất giữ tại tàng bảo các bên trong. Đúng lúc này, giản dị tự nhiên màu xanh nhạt ngọc giới, rốt cục xảy ra biến hóa, mặt ngoài dần dần xuất hiện quang trạch, xanh nhạt nhan sắc cũng bắt đầu hướng xanh lục chuyển biến, sau một lát, toàn bộ chiếc nhẫn đều biến thành màu xanh lá cây đập, như là cực phẩm nhất phỉ thúy, quang hoa tứ bắn, mỹ lệ dị thường, mấy cái cổ lão đến cực điểm phù văn, từ ngọc giới mặt ngoài nổi lên. Tạo hóa giới, cái này ba cái cổ lão phù văn, tiêu phàm nhận được rõ ràng, chính là tạo hóa giới ba chữ. Ngay tại lúc này, tiêu phàm thể nối ngân rực lôi bằng nội đan chấn động mạnh một cái, vậy mà chủ động chặt đứt cùng tạo hóa giới liên hệ cũng không tiếp tục chịu đem sinh mệnh tinh hoa hướng trong giới chỉ chuyển vận tạo hóa giới đến cùng phải chăng đã bị linh lực đổ đầy, tiêu chân nhân vẫn như cũ không được biết. Chỉ bất quá lúc này, tạo hóa giới nhẹ nhàng lắc một cái, sau một khắc, liền bọc tại ngón tay của hắn phía trên, kín kẽ, không có nửa phân khó chịu, liền phảng phất vẫn luôn là mang tại hắn trên ngón tay, lập tức lại khôi phục kia cổ pháp vô hoa màu xanh nhạt bộ dáng, không chút nào thu hút, cho dù ai cũng nhìn không ra đến, cái này trong giới chỉ ẩn chứa vô so năng lượng kinh khủng. Tiêu phàm nhẹ khẽ vuốt vuốt ngọc giới, yêu thích không buông tay audio điện tử võ tấn bền hết tập 80